cùng tiêu phàm song tu về sau, huyền âm chân nguyên đã sớm tồn tại tại tiêu phàm thể nội, lẫn nhau ở giữa đều có một loại nào đó thần kỳ tương quan cảm ứng, chỉ dẫn lấy nàng đuổi tới nơi đây. Khó trách mỗi lần đột phá không gian bình chướng, tiêu phàm đều phải để lại dưới một đầu tương đối ổn định trường kỳ thông đạo. Ừm, kim bằng tôn giả nhìn qua Âu Dương Minh Nguyệt, song nghi lại nhau. Thần niệm chi lực nhô ra, hắn cũng sớm đã phát giác được, Âu Dương Minh Nguyệt vậy mà là ngộ linh kỳ tu sĩ, cùng bị hắn đoạt xá kim bằng lão tổ ở vào cùng một cảnh giới. Đương nhiên, kim bằng lão tổ đã đạt đến tại ngộ linh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, Âu Dương Minh Nguyệt rất rõ ràng vừa mới tiến cấp không lâu, khác nhau vẫn phải có, sức chiến đấu có cao thấp chi phân. Nhưng bất kể như thế nào, ngộ linh kỳ tu sĩ đều là cái này một giới mạnh nhất đại năng, bỗng nhiên ở giữa, tiêu phàm liền có thêm dạng này một tên mạnh hữu lực giúp đỡ, kim bằng tôn giả đương nhiên rất không vui. Tiểu nha đầu, việc này không có quan hệ gì với ngươi, người bây giờ rời đi, bản tôn người có thể coi như cái gì đều chưa từng phát sinh. Người sát hại ta kim bằng tộc nhân sự tình, xóa bỏ. Kim bằng tôn giả trên dưới giò xét Âu Dương Minh Nguyệt một phen, chậm rãi nói. Mười điểm ông cụ non, hắn là đến từ huyền linh thượng giới đại năng, cũng không biết tại cái này giới ngủ say bao lâu, thực tế là già đến không thể già hơn nữa lão quái vật. Lấy dạng này ngữ khí cùng thần thái cùng Âu Dương Minh Nguyệt đối thủ, không thể bình thường hơn được. Âu Dương Minh Nguyệt cũng đánh giá hắn, thân sắc trên mặt hờ hững, không rên một tiếng, tựa hồ ngay cả một câu đều chẳng muốn nói nhiều với hắn. Loại này rõ ràng xem thường thần thái, lập tức liền chọc giận Kim Bằng Tôn Giả, sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, lạnh lùng nói: "Xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi cho rằng, dựa vào các ngươi chỉ là hai tên người hạ giới, liền có thể chống cự bản tôn người? Quả thực chính là nằm mơ." Âu Dương Minh Nguyệt xanh thảm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo như ngón út tinh xảo kim sắc hồ quang điện bắn ra, không xem qua tiêu cũng không phải là kim bằng tôn giả, mà là thẳng lên trên trời. Trong nháy mắt, liền ở giữa không trung biến thành một chương kim quang lóng lánh lưới điện, hướng kim bằng tôn giả chút xuống. Vậy mà nửa câu nói nhảm đều không có, trực tiếp đánh. Âu Dương Minh Nguyệt chính là như vậy tính cách, đã đối phương là hướng về phía tiêu phàm hỗn độn linh thể mà đến, đó chính là không chết không thôi kết cục, không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ để đàm phán, kia liền không có gì để nói nhiều, trực tiếp phân thắng bại phán sinh tử là được. Âu Dương Minh Nguyệt ra tay trước, quả thật có chút vượt quá kim bằng tôn giả ngoài ý liệu, bất quá lập tức liền cười lạnh một tiếng, cánh tay một dương, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái cái phễu vòng xoáy, khoảnh khắc hóa thành mấy trượng đường kính, xoay tròn lấy, đem đầy trời mà dưới kim sắc hồ quang điện tất cả đều thu vào, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không biết hắn đem cái này lôi điện chi lực chuyển di đi phương nào. Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt lóe lên một vòng tinh quang. Kim sĩ sí đại bằng am hiểu không gian thần thông, nhất là giỏi về xé rách không gian, đây là trống rỗng đưa nàng phích lịch chuyển đi. Có thần thông như vậy, tương đương với lực phòng ngự tăng nhiều. Kim bằng tôn giả lập tức khẽ vươn tay, từ trong hư không câu ra một tia kim sắc hồ quang điện, trên ngón tay ở giữa quanh quần một trận, cái này mới dần dần biến mất không thấy gì nữa, trên mặt hiện lên một nụ cười khinh bỉ, châm chọc nói. Rõ ràng tu luyện chính là trí Chí dương lôi điện, lại ngạnh sinh sinh chuyển biến làm trí âm lôi điện như thế hỗn tạp không thuần, có thể có bao nhiêu uy lực. Mặc dù hợp thể song tu về sau, tiêu phàm cứ thế dương thân thể, cưỡng ép đem Âu Dương Minh Nguyệt thể nội trầm tích trí dương chi khí cấp đi, trí dương lôi điện chuyển biến làm trí âm lôi điện, nhưng uy năng quả thật giảm bớt đi nhiều. Cũng không phải nói, trí âm lôi điện uy lực cũng không bằng trí dương lôi điện, mấu chốt là chuyển đổi thời gian còn không dài, Âu Dương Minh Nguyệt cần nhiều thời gian hơn đến chậm rãi bồi dưỡng trí âm thần lôi uy năng tăng thêm nàng bản mệnh pháp bảo hạo dương bảo kính bị hủy. Tạm thời còn đến không kịp luyện chế mới bản mệnh pháp bảo, lôi điện uy năng liền tiến một bước bị suy yếu. Nếu là cùng bình thường cùng giai tu sĩ so chiêu, cũng là miễn cưỡng đủ rồi, cùng ngày này bằng hóa thân đối đầu, lại là còn thiếu rất nhiều. Tiêu phàm thân thể nhoáng một cái, liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, ngay tại kim bằng tôn giả bên người hiện thân mà ra. Kim bằng tôn giả không tránh không né, liếc nhìn hắn một cái cười lạnh nói hư tiểu tử ta biết ngươi tu luyện qua luyện thể thuật nhưng bằng điểm này bất nhập lưu luyện thể thuật lại luôn là muốn tiếp thân cận chiến hắc hắc bản tôn người liền để ngươi kiến thức một chút thánh linh thiên bằng chém giết gần người chi thuật nói cổ tay khẽ đảo gây tiểu gian khổ làm ra cánh tay trong chấp nhoáng hóa thành như sắt thép lợi chảo hướng tiêu phàm tật bắt mà đến động tác nhanh như thiểm điện đến hay lắm tiêu phàm cũng là không tránh không né đồng dạng cổ tay khẽ đảo. Hướng kim bằng tôn giả cổ tay khớp nối bắt tới, quả nhiên là lại chuyển lại hung ác. Chính là vô cực truyền thừa chính tông nhất tiểu cầm nã thủ. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong chớp mắt liền giao thủ bảy tám chiêu, vậy mà đánh cái lực lượng ngang nhau. Kim bằng tôn giả miệng ra đại ngôn, dưới tay lại cũng không giống trong miệng hắn nói như vậy lợi hại. Hắn lại là từ huyền linh thượng giới mà tới. Năm đó bản tôn tu vi lại như thế nào siêu phàm nhập thánh, dưới mắt cũng chỉ là đoạt xá một bộ hạ giới thân thể, mộ linh sơ kỳ cố nhiên so tiêu phàm cao một cái cấp bậc, nhưng cùng tiêu phàm cận thân bác kích, nhất thời bán hội thật đúng là không chiếm được thượng phong. Ngược lại là tiêu phàm càng đánh càng hăng, rất có phải từ từ đoạt chiếm tiên cơ chi ý. Hai người kịch chiến thời điểm, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không có nhàn rỗi, dưới chân độn quang cùng một chỗ, thân thể chậm rãi thăng lên giữa không chung, ống tay áo lắc một cái, bảy tám cái kim quang lóng lánh viên cầu, từ nàng ống tay áo bên trong bay múa mà ra, ở trên bầu trời sắp xếp thành một cái hình tròn một cỗ hủy diệt khí tức, bỗng nhiên từ giữa không trung bạo phát đi ra. Ừm, đang cùng tiêu phàm kịch chiến kim bằng tôn giả tự nhiên lập tức cảm nhận được cỗ khí tức này, không chịu được ngẩng đầu hướng bên trên nhìn một chút, song mi lập tức nhau. Lấy hắn bụng tứ rộng, trong lúc nhất thời vậy mà cũng nhìn không ra đến, những này lộ ra khí tức hủy diệt nắm đấm lớn kim sắc viên cầu, rốt cuộc là thứ gì? Lôi châu, đây là hạo thiên tông đặc sản, hạo thiên tông tư thâm nguyên anh tu sĩ, đều hiểu được lôi châu tế luyện chi đạo, uy lực mạnh yếu xem hồ người tu vi sâu cạn, tính được là hạo thiên tông đòn sát thủ. Uy lực mạnh mẽ lôi châu, cơ hồ có thể coi như cỡ nhỏ ly hỏa đạn sử dụng. Hạo dương bảo kính bị hủy, Âu dương minh nguyệt trong tay mất nhất tiện tay pháp bảo, liền nắm chặt tế luyện mười mấy quả lôi châu dự bị. Lấy nàng ngộ linh kỳ cảnh giới, cùng đối thần thông sấm xét lĩnh ngộ, nàng tế luyện ra lôi châu uy lực to lớn, quả thực không cùng luân so. Hạo thiên tông lôi châu tế luyện thật khó, bình thường nguyên anh tu sĩ, thường thường tế luyện 10 lần cũng chưa chắc thấy có thể thành công một lần, mà lại tế luyện thời điểm, cực kỳ hao phí chân nguyên pháp lực. Cho nên Hạo Thiên Tông các trưởng lão đối này đều đặc biệt chân quý, tùy tiện không chịu vận dụng, chỉ có tại nguy cấp nhất trước mắt mới có thể coi như đòn sát thủ đến sử dụng. Âu Dương Minh Nguyệt thân là Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, tế luyện lôi châu bản sự, tự nhiên cực cao, nhưng cái này mười mấy khỏa lôi châu tế luyện cũng hao phí nàng không thiếu thời gian cùng pháp lực. Lần này một hơi thả ra 8 khỏa lôi châu, đủ thấy tại trong mắt của nàng, kim bằng tôn giả thực tế chính là một cùng một kinh địch. Âu Dương Minh Nguyệt đột phá bình cảnh về sau, lần đầu cùng cùng giai tu sĩ giao thủ, liền gặp được dạng này từ huyền linh thượng giới xuống tới lão quái vật, cũng không biết là vận khí quá tốt hay là quá kém. Tiêu phàm đồng dạng cảm nhận được hạo dương lôi châu khí tức, không nói hai lời, thủ hạ động tác bỗng nhiên lại tăng tốc mấy phân, lấy lấy đoạt công. Loại này đấu pháp kỳ thật cũng không thể làm, tiến công uy lực cố nhiên gia tăng 3 phân, lại bỏ bê phòng thủ, mình thủ ngự tự nhiên mà vậy lộ ra không ít lỗ thủng cao thủ so chiêu dạng này đánh rất phạm vào kỵ húy không cẩn thận liền sẽ thất thủ thụ thương thậm chí nộp mạng tiểu tử ngươi nhưng phải hiểu rõ nàng kia bảo vật thế nhưng là không phân địch ta kim bằng tôn giả vững vàng hóa giải tiêu phàm tấn mãnh tiến công cười lạnh nói lấy hắn kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú tự nhiên cũng biết tiêu phàm cái này là muốn cuốn lấy mình để cho âu dương minh nguyệt tế ra những cái kia viên cầu phát huy uy lực chỉ bất quá hắn cũng giống vậy có thể nhìn ra được, quả cầu này một khi bộc phát, chính là không khác biệt sát thương, Âu Dương Minh Nguyệt không đến mức điên cuồng như vậy, đem tình lang của mình cũng cùng nhau nổ chết ha. Bất quá nói thì nói như thế, trong lòng cuối cùng vẫn là có chút không vững tâm lắm. Vạn nhất hắn hai vợ chồng có cái gì đặc biệt biện pháp, có thể miễn trừ quả cầu này công kích, mình chẳng phải là muốn hỏng bét. Vừa nghĩ đến đây, Kim Bằng Tôn giả mở chừng hai mắt, trên thân thình lình bộc phát ra một cỗ cuồng bạo chi lực, thủ pháp biến đổi thế công đại thịnh, vậy mà cùng tiêu phàm đồng dạng, đem an toàn của mình vứt qua một bên, từng bước đoạt công. Trong lúc nhất thời, hai người lốp bốp đánh cái náo nhiệt. Dù coi như mạnh như Âu Dương Minh Nguyệt, lúc này vậy mà cũng thấy không rõ thân phận của bọn hắn biến hóa cùng động tác trên tay. Suy suy âm thanh không thất truyền lên, đã có người thụ thương. Lại không biết thụ thương chính là tiêu phàm hay là kim bằng tôn giả, lại hoặc là liều cái lưỡng bại câu thương. Đột nhiên, tiêu phàm quát khẽ một tiếng, sau đó song song rên lên một tiếng, hai cái quấn giao cùng một chỗ thân thể trong chớp nhoáng phân ra, tiêu phàm dưới chân trượt đi, liền đến mấy trượng có hơn. Giết, sớm đã ở giữa không trung vận sức chờ phát động Âu Dương Minh Nguyệt quát lạnh một tiếng, tuyết trắng tay nhỏ hướng phía trước một chỉ. Xa xa tám khỏa hạo dương lôi châu quay tít một vòng, đồng thời vỡ ra, như là tám đóa khói hoa đua nở sán lạn, lại nghe không được một điểm thanh âm. Trong chốc lát, kim quang lóa mắt, phảng phất trên bầu trời tám cái mặt trời đồng loạt nổ tung, quang mang chi lộng lấy, cho dù tiêu phàm đem thiên nhãn thần thông tu luyện tới cảnh giới cực cao, cũng kìm lòng không đặng lệch một chút đầu, hai mắt có chút bắt đầu híp mắt, không dám nhìn thẳng. Kim bằng tôn giả sắc mặt biến, nguyên bản hắn cũng không mười điểm đem lôi châu để vào mắt, thứ này cố nhiên khí tức khủng bố, nhưng nghĩ đến chân thực uy lực cũng rất có hạn. Chỉ là hạ giới ngộ linh sơ kỳ tu sĩ, có thể có cái gì thủ đoạn lợi hại. Cái này kỳ thật chính là kim bằng tôn giả lớn nhất lỗ thủng quá tự tin. Nhưng việc này thật đúng là không thể trách hắn, cảnh giới của hắn thực tế quá cao, làm trời sinh thánh linh kim xí đại bằng phân thân một trong, hắn năm đó tu vi cũng đến cảnh giới cực cao, tại huyền linh thượng giới thời điểm, đừng bảo là nguyên anh kỳ ngộ linh kỳ tu sĩ, liền xem như so ngộ linh kỳ cao hơn một giai hóa hư kỳ, trong mắt hắn cũng bất quá là chút hậu sinh vãn bối, giơ tay ở giữa liền có thể diệt sát sạch sẽ. Một cái ngộ linh sơ kỳ, một cái nguyên anh hậu kỳ, trong mắt hắn cùng sâu kiến có gì khác? tùy tiện duỗi ra một đầu ngón tay, liền ép vì bột mịn. Mặc dù hắn cũng nhiều lần ở trong lòng nhắc nhở mình, trước mắt đoạt xá bộ thân thể này, cũng bất quá là chỉ là ngộ linh sơ kỳ sâu kiến, cùng trước mắt hai con sâu kiến tướng so, cũng không nhiều lớn ưu thế. Nhưng mà tư duy hình thái một khi hình thành, sẽ rất khó cải biến, gặp được vấn đề gì, cũng nên trong đầu nhiều chuyển một chỗ ngoặt, cái này liền chậm nửa nhịp. Như vào ngày thường, chậm cái này nửa nhịp tự nhiên không hề quan hệ. Nhưng dưới mắt sinh tử tranh chấp, chậm nửa nhịp lại có vẻ cực kỳ quan trọng. Cái này tám khỏa hạo dương lôi châu uy lực, quả là tại tư, đủ để đem hắn đoạt xá bộ thân thể này triệt để hủy diệt. Trong lúc này, kim bằng tôn giả không kịp ngẫm nghĩ nữa, dưới chân độn quang cùng một chỗ, lấy nhanh như tốc độ như tia chớp hướng tiêu phàm tới gần. Mặc dù hắn còn có cái khác lựa chọn, nhưng hắn có thể 100% xác định, lúc này, chỉ có cùng tiêu phàm cùng một chỗ, mới là an toàn nhất. Kia tóc trắng nhà đầu nhìn qua lạnh như băng, Đối nam nhân sắc mặt không chút thay đổi, kim bằng tôn giả vẫn có thể nhìn ra được, nàng rất thích họ tiêu này tiểu tử, tuyệt sẽ không tổn thương đến tiêu phàm. Thấy kim bằng tôn giả hướng mình kích xạ mà đến, tiêu phàm hét lớn một tiếng, một trường đánh ra, lập tức to lớn kình lực phồng lên mà ra. Một trường này, tiêu phàm cũng không có trông cậy vào có thể thương tổn được kim bằng tôn giả, chỉ cần có thể ngăn lại hắn nhất thời bán hội là được. Kim bằng tôn giả cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, liền tại nguyên chỗ mất đi tung tích. Long tượng nặng tay cự lực càn quét mà qua, toàn bộ đánh vào không trung. Sau một khắc, trong hư không một trận gợn nước vặn vẹo, kim bằng tôn giả liền tại cách Tiêu Phàm bên người cách đó không xa hiện thân mà ra. Thuấn Di thần thông mạnh, không chút nào tại tinh thông không gian thuật Tiêu Phàm phía dưới. Lần này, Tiêu Phàm nhưng không có lại ngăn cản hắn, khóe miệng nhẹ nhàng đi lên nhếch lên, hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, tràn đầy mỉa mai chi ý. Nhìn thấy cái này bôi nụ cười chế nhạo, kim bằng tôn giả không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Hẳn là, mình phạm sai lầm gì lầm, rơi tiến vào người này trong cạm bẫy. Sự thật chứng minh, trực giác của hắn hết sức chính xác. Tiêu phàm xác thực cho hắn thiết cái cạm bẫy. Ngay tại hạo dương thần lui chút xuống thời điểm, tiêu phàm lắc một cái ống tay áo, một cái kim sắc bảo tháp bắn ra, ở giữa không trung quay tít một vòng, bỗng nhiên hóa thành hơn một trượng chi cự, treo tại tiêu phàm đỉnh đầu, lập lè ngân hồ cấu thành một chương lôi vóng, nháy mắt liền đem tiêu phàm bao phủ nó hả. Tiếng sét đánh kinh thiên động địa, cho đến lúc này, Lôi Châu Bạo Tạc mới phát ra như thế chấn động thiên địa tiếng vang, tiếng vang thanh âm phảng phất thẳng tới cửu thiên thập địa, chấn động chư thiên thần Phật. Thiên Vương Như Ý Tháp, nhìn thấy lôi quang tháp, Kim Bằng Tôn Giả cùng Huyết Quang Thiếu Niên phản ứng không có sai biệt, đều trong nháy mắt sững sờ ngơ ngác một chút, lộ ra đầy mặt khó có thể tin thần sắc, xen lẫn khiếp sợ không gì sánh nổi cùng vô so tham lam chi ý. Tại dạng này sống chết trước mắt, Kim bằng tôn giả thế mà cũng bởi vì giật mình trì hoãn một điểm thời gian quý giá nhất, đủ thấy cái này thiên vương như ý tháp uy danh chi rất, dù coi như tại huyền linh thượng giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy pháp bảo mạnh mẽ, dù là thánh linh hóa thân gặp một lần phía dưới, đều sẽ quá sợ hãi. Nhớ được tại thủy tổ tàng bảo các, thì sa môn thiên vương ban thưởng bảo trước đó, liền đã từng nói. Ta có bảo tháp, tháp tên như ý, cuối cùng ban cho tiêu phàm thời điểm, thì nói, tháp tên lôi quang, có thể thấy được cái này bảo tháp bản danh hẳn là huyết quang thiếu niên cùng kim bằng tôn giả lời nói thiên vương như ý tháp, chỉ bất quá khi đó, tiêu phàm tu vi quá thấp, chỉ là kim đan kỳ tu sĩ, căn bản liền không khả năng phát huy bảo vật toàn bộ huy năng, thì sa môn thiên vương liền đem bảo tháp cái khác huy năng toàn bộ phong tồn, chỉ mở ra thần thông sấm xét, cho nên nói cho tiêu phàm, tháp tên lôi quang. Có lẽ cùng tiêu phàm tu vi đủ rất cao thâm về sau, liền có thể từng bước mở ra như ý bảo tháp cái khác huy năng. Như thế hơi một trì hoãn, liền chú định cuối cùng này hai trượng khoảng cách. Kim bằng tôn giả lại cũng khó có thể vượt qua, vô tận kim sắc lôi điện, đã vào đầu oanh kích mà hạ. Kim bằng tôn giả sắc mặt lập tức biến, ống tay áo lắc một cái, phải kiện quang mang bắn ra bốn phía pháp bảo bay múa mà ra. Những này pháp bảo, từng kiện đều lộ ra cường đại đến cực điểm linh áp, đủ thấy mỗi một kiện đều không tầm thường. Nếu là cất giữ tại ngộ linh kỳ lão tổ chữ vật vòng tay bên trong, lại há có thể là bảo vật tầm thường, lại càng không cần phải nói, kim bằng lão tổ chính là tộc trưởng, một phái chi tôn. Mặc dù như thế, những này pháp bảo lộ ra linh áp cũng quá cường đại chút, quả thực liền cùng không trung tuôn trào mà dưới lôi điện đồng dạng, khủng bố dị thường. Rất hiển nhiên, những này pháp bảo không phải bình thường kích phát uy năng, mà là tại nháy mắt tự bảo, vài kiện cực phẩm cấp bậc trở lên pháp bảo đồng thời tự bảo, uy năng chi lớn, có thể nghĩ, mảy may cũng không tại tám khỏa hạo dương lôi châu bảo tạc uy năng phía dưới. Kim bằng tôn giả toàn thân kim quang đại phóng, một đôi kim sắc cánh lông vũ nổi lên. Dương cánh đạt hơn một triệu chi cự, mỗi một mảnh lông vũ đều thanh thanh sở sở, tựa hồ không phải hư tượng mà là thực thể. Kim bằng tôn giả không nói hai lời, liền đem mình bao khỏa tại hai cánh bên trong. Cả người trong nháy mắt liền hóa thành một cái kim sắc lớn bánh trưng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tất cả đây hết thảy. Cơ hồ đều trong nháy mắt hoàn thành, phổ biên lôi hải, đem tiêu phàm cùng kim bằng tôn giả đều bao phủ trong đó hạo dương lôi châu cố nhiên uy lực cực mạnh bảo tạc kéo dài thời gian lại không phải quá dài một lát sau lôi điện uy năng liền cấp tốc bắt đầu suy yếu hết dài một tiếng lôi quang tháp phóng lên tận trời ngân sắc lưới điện bao vây lấy tiêu phàm từ trên lôi hải bắn ra tiêu phàm áo trắng bay múa toàn thân trên dưới sạch sẽ dị thường không có bị thương chút nào dấu hiệu có lôi quang tháp trả thù tăng thêm tiêu phàm hấp thu âu dương minh nguyệt thể nội hạo dương thần lôi trí dương chi khí đối hạo dương lôi châu có cực mạnh chống cự năng lực mặc dù bị bao phủ tại mãnh liệt vô so lôi dưới biển, vậy mà cũng bình yên vô sự. Lại qua một lát, vô tận lôi hải rốt cục tiêu tán phải không còn một mảnh. Lôi hải chính giữa, hiện ra cái kia kim sắc kén tới. Kim bằng tôn giả vẫn như cũ hai cánh hộ thân, hai cánh phía trên, lông vũ sạch sẽ, quang mang lóa mắt, vậy mà cũng cùng tiêu phàm đồng giảng, nhìn qua bình yên vô sự, không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Âu Dương Minh Nguyệt xinh đẹp song nghi, có chút nhào lên, hiển nhiên có chút không tin tưởng lắm đây không có khả năng dù coi như kim bằng tôn giả đoạt xá thân thể cũng là ngộ linh kỳ tu sĩ dù coi như đối phương là từ huyền linh thượng giới xuống tới siêu cấp đại năng bị hạo dương lôi châu chính diện đánh chúng tuyệt không có khả năng bình yên vô sự lông tóc không thương quả thật như thế người này căn bản liền không cần cùng bọn hắn hao phí công phu gì trực tiếp một ra tay liền đem hai người bọn họ bắt giữ thử nghĩ ngay cả hạo dương lôi châu chính diện đánh chúng đều không làm gì được còn có cái gì pháp bảo binh khí có thể cho hắn tạo thành tổn thương Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt sóng vai đứng tại không trung, bốn con mắt gắt gao tiếp cận cái kia kim sắc kén. Lại xem rốt cuộc có cái gì mê hoặc, Tiêu Phàm đã âm thầm trừ hai tấm không gian phù lục trong tay, một khi tình huống không đúng, lập tức liền đem phù lục ném ra ngoài, trước cho hắn chế tạo một tràng không gian hỗn loạn lại nói. Lần trước tại Long Thần Đảo, sở dĩ cuối cùng có thể thoát thân mà đi, chính là kết bọn không gian thần thông. Nếu không tại huyết quang thiếu niên biến thái cường hắn công kích phía dưới, bọn hắn một nhóm 10 người, người không có một cái có thể toàn thân trở ra. Chốc lát, kim sáng lóng lánh, kim bằng tôn giả hai cánh dần dần trở thành nhạt, hóa thành hai đạo hư ảnh, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Kim bằng tôn giả hung tợn tiếp cận giữa không trung tiêu chân nhân cùng minh nguyệt đại trưởng lão, hai mắt lửa giận văng khắp nơi, phảng phất muốn đem bọn hắn một ngụm nuốt xuống, nhai phải phấn thân toái cốt. Vừa muốn mở miệng nói cái gì, miệng hơi mở, lại hoa một tiếng, một ngụm máu tươi ngược lại trước phun tới, ngay sau đó, lại là một ngụm, lại một ngụm mỗi phun ra một ngụm máu tươi kim bằng tôn giả khí thức liền yếu đi một phân trọn vẹn phun ra sáu bảy ngụm máu tươi về sau kim bằng tôn giả mới miễn cưỡng ngừng lại cái này trào máu tình thế khí thức đại yếu đến cùng âu dương minh nguyệt đại khái tương đương tình trạng kim bằng lão tổ cùng âu dương minh nguyệt đều là ngộ linh sơ kỳ tu sĩ nhưng âu dương minh nguyệt là trước đó không lâu mới tiến giai vừa mới hoàn thành giai đoạn thứ nhất cảnh giới củng cố tại ngộ linh kỳ tu sĩ bên trong tính được là phấn nộn phấn nộn người mới mà kim bằng lão tổ lại tiến dài ngộ linh kỳ đã ngoài ngàn năm, sớm đã đạt đến tại ngộ linh sơ kỳ trạng thái đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng, liền muốn bước vào trung kỳ cảnh giới. Giữa hai bên tranh lệch, hay là rất rõ ràng, lại càng không cần phải nói, kim bằng tôn giả cho bộ thân thể này uy lực thêm xong rồi. Hạo dương lôi châu cùng pháp bảo tự bạo song trọng sát thương, cho kim bằng tôn giả tạo thành thương tích, hay là rất nặng nề. Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt lại lộ ra thần sắc thất vọng, một hơi tế ra tám khỏa lôi châu, chính diện đánh chúng, nàng vốn cho rằng coi như không thể diệt sát cái này kim bằng tôn giả, cũng đủ để khiến hắn trọng thương mà chạy. Dưới mắt dạng này thương thế, thật đúng là để nàng có chút không vừa ý. Cần biết đây đã là nàng công kích mạnh nhất thủ đoạn, ngay cả công kích như vậy kim bằng tôn giả đều ngạnh giang ở, tiếp xuống cầm, liền sẽ trở nên rất khó đánh. Nàng đã không có bản mệnh pháp bảo, tốt, rất tốt, ta ngược lại là không nghĩ tới, các ngươi hai cái này tiểu bối, còn có ám chiêu thật vất vả, rốt cục ngừng lại máu tươi dâng trào, kim bằng tôn giả ngẩng đầu lên đến, hung tận tiếp cận giữa không chung một đôi cầu nam nữ, hai mắt híp thành một đường, ngữ khí lạnh như băng, cơ hồ muốn đâm đến xương người đầu chỗ sâu đi. Là ta xem thường các ngươi, kim bằng tôn giả lập tức liền khôi phục tỉnh táo, tay vừa nhấc, trên đầu hai con kim sắc đoản rác trong chớp nhoáng rụng xuống, giữ tại trong tay hắn. Tiêu phàm trong lòng cảm giác nặng nề, cùng loại thủ pháp, hắn đã thấy nam tử trung niên sử dụng qua một lần, nuốt vào đoàn rác về sau nội thương lập tức khỏi hẳn tu vi nháy mắt hồi phục đến trạng thái đỉnh phong tự tàn chi kích phát tiềm năng thủ đoạn không ít tông môn đều có cũng không chỉ chính là ma tu mới có thủ đoạn như vậy rất nhiều chính đạo tông môn đồng dạng cũng có cùng loại thần thông chỉ bất quá tiêu phàm rất ít gặp đến giống kim bằng tộc dạng này thấy hiệu quả cực nhanh cơ hồ cùng hắn phục dụng lôi bằng tinh huyết hiệu quả tương đương vừa rồi nam tử trung niên chỉ nuốt một con đoàn rác mà bây giờ Kim Bằng tôn giả lại đem hai con đoàn giác đều lấy xuống. Làm như vậy, ngươi liền không sợ bộ thân thể này khó có thể chịu đựng ha? À. Tiêu Phàm lạnh lùng hỏi. Một con đoàn giác nuốt vào liền có thể lập tức khỏi hẳn nội thương, tu vi phục hồi. Cái này nếu là một hơi đem hai con đoàn giác đều nuốt vào, cố nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn sinh ra uy lực kinh người, nhưng đối tự thân tổn hại cũng là không cần nói cũng biết. Huống chi Kim Bằng lão tổ đã tại ngộ linh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới bồi hồi nhiều năm, thọ nguyên sắp hao hết bộ thân thể này sớm đã không còn thịnh niên thời điểm như vậy khí huyết tràn đầy, đã tiếp cận dầu hết đèn tắt chi cảnh. Đây cũng là lúc trước kim bằng lão tổ chậm chạp không chịu đối tiêu phàm xuất thủ nguyên nhân một trong. Giết người 10 ngàn, tự tổn 3 nghìn, bây giờ kim bằng tôn giả thế mà dự định một hơi đem hai con đoàn rác đều nuốt vào, đây tuyệt đối là liều mạng ra cách giải quyết. Chỉ sợ một trận chiến qua đi, coi như không có chết tại tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt thủ hạ, mình cũng sẽ không chịu đựng nổi, lập tức sụp đổ mặc dù bộ thân thể này là đoạt xá mà đến kim bằng tôn giả không có chút nào yêu quý chi tâm thế nhưng căn cứ tu chân giới quy tắc một người tu sĩ cả đời chỉ có thể đoạt xá một lần một lần về sau liền rốt cuộc khó mà lần thứ hai đoạt xá nói cách khác bộ thân thể này trên thực tế đã cùng kim bằng tôn giả huyết mạch tương liên cùng một nhịp thở từ nay về sau đây chính là hắn nhục thân của mình như thế liều mạng già quả thực chính là muốn đồng quy vô tận vấn đề là làm như vậy thật đáng giá a à? Hừ hừ, bộ thân thể này nhận không chịu được, cùng ta có gì tương quan. Chỉ cần có thể đưa người bắt giữ, ta liền có một bộ cửu linh cây hỗn độn linh thể, chẳng lẽ không so cái này gần đất xa trời lão ra hỏa mạnh hơn. Kim bằng tôn giả cười lạnh nói, chẳng lẽ người có thể đoạt xá hai lần, tiêu phàm có chút không hiểu hỏi, huyền linh thượng giới quả thật thần kỳ như thế, ngay cả dạng này quy tắc đều có thể thay đổi. Hắc hắc, người chính là cô lậu quả văn, ai nói ta muốn đoạt xá hai lần. Ta chỉ là muốn một chút xíu luyện hóa thân thể của ngươi. Hỗn Độn Linh thể tăng thêm Thánh Linh Nội Đan, lại thêm ta bản Tôn Thiên Bằng Đại Nhân độc nhất vô nhị bí quyết, đợi một thời gian là đủ luyện ra một bộ chân chính Thánh Linh thân thể tới. Ta vốn là Thiên Bằng Đại Nhân phân thân, cùng Thánh Linh thân thể hợp làm một thể, chính là thiên kinh địa nghĩa, không có bất kỳ cái gì chướng ngại, cũng sẽ không thụ đoạt xá số lần hạn chế. Tiểu bối, ta nói như vậy, ngươi minh bạch đi. Ha ha ha. Kim bằng tôn giả ngửa mặt lên trời cười như điên, tiếng cười rất là đắc ý. Trong tiếng cười điên dại, tay một dương, hai con đoạn rác ném đến không chung, mở ra miệng rộng khẽ hấp, hai con đoạn rác đều bị hắn hút vào miệng bên trong, cót ca cót kết một trận nhấm nuốt thanh âm, cực kỳ khiếp người. Trong khoảnh khắc, hai con đoạn rác liền bị hắn cắn phải vỡ nát, ngửa cổ một cái, toàn bộ nuốt xuống. Kim bằng tôn giả khí tức tăng vọt, trong nháy mắt, liền đã khôi phục lại ngộ linh sơ kỳ trạng thái đỉnh phong, mà lại, tăng vọt khí tức vẫn chưa như vậy dừng lại, mà là tiếp tục dâng lên, không tốn sức chút nào đã đột phá hiểu linh sơ kỳ bình cảnh, trực tiếp tiến vào hiểu linh trung kỳ cảnh giới. Tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ nặng nề đến cực điểm áp lực đập vào mặt, hai người không hẹn mà cùng dưới chân độn quang cùng một chỗ, lui về sau hơn 10 trượng xa, mới nhẹ nhàng thở vào một cái, liếc nhìn nhau, trong con người cực nhanh hiện lên vẻ lo âu cùng vẻ lo lắng. Đối với bọn hắn đến nói, ngộ linh sơ kỳ cùng ngộ linh trung kỳ, tuyệt đối là một cái khác biệt to lớn nhất là đối tiêu phàm là như thế dù sao hắn dưới mắt vẫn chỉ là nguyên anh hậu kỳ cùng ngộ linh kỳ tranh lệch một cái đại cảnh giới đồng thời còn kém hai cái bậc thang kém như vậy cách là rất khó lấp đầy dù là tiêu phàm tại đồng bậc tu sĩ bên trong lại siêu quần bạt tụy đối mặt với ngộ linh sơ kỳ tu sĩ cũng có sức đánh một trận nhưng đối mặt một tên bỗng nhiên đột phá đến hiểu linh trung kỳ thượng giới lão quái vật loại kia đã lâu cảm giác bất lực hay là sát na sông lên đầu tiêu phàm tay vừa nhấc Kim Sắc lôi quang tháp nổi lên, trực tiếp đưa tới Âu Dương Minh Nguyệt trong tay, thấp giọng nói: "Cầm, lôi quang tháp mặc dù là lôi điện trí bảo, nhưng hắn giới hạn trong cảnh giới, căn bản liền không cách nào đem món bảo vật này uy lực toàn bộ phát huy ra, mà Âu Dương Minh Nguyệt lệch lại vốn không có tiện tay bảo vật hộ thân, tại dạng này quan trọng trước mắt, Tiêu Phàm đương nhiên phải quyết định thật nhanh." Âu Dương Minh Nguyệt vừa vừa tiếp xúc với qua lôi quang tháp, Tiêu Phàm liền ôm nàng tinh xảo bởi eo thon, duy vừa dùng lực, đưa nàng kéo tiến vào trong lồng ngực của mình cái chán dán vào, cùng nàng trơn bóng cái chán tiếp lại với nhau, có quan hệ lôi quang tháp thúc đẩy phương pháp cùng hắn sử dụng kinh nghiệm, một mạch đều quán thâu tiến vào Âu Dương Minh Nguyệt trong óc. Lúc này, nhưng không kịp truyền miệng, bá hai con kim sắc cánh, từ kim bằng tôn giả phía sau triển khai, dài đến hai trượng, cánh chim phía trên, kim quang nóng lánh, lóa mắt sinh huy. Kim bằng tôn giả hai tay song trên chân, đều dài ra lân phiến. Cứng như kim thiết, ngay sau đó, hai tay hai chân đều biến thành to lớn móng vuốt, đầu ngón tay bên trên lóng lánh điểm điểm hàn quang, lộ ra cực kỳ sắc bén mại yêu dị. Trong nháy mắt, kim bằng tôn giả triệt để hóa thành lôi chấn tử ngoại hình, thậm chí so trong truyền thuyết lôi chấn tử còn muốn quái dị. Hai mắt trở nên ân hồng tự huyết, phảng phất có máu tươi muốn một chút xíu nhỏ giọt xuống. Một cỗ cường đại đến cực điểm khí thức, phóng lên tận trời. Tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt liếc nhau, bỗng nhiên phía bên trái bên cạnh kích xạ mà đi. Âu Dương Minh Nguyệt tiêm tiêm tố thủ nâng lôi quang tháp, đứng tại chỗ bất động, một đôi mắt đẹp không nháy mắt tiếp cận kim bằng tôn giả. Hai người phân công minh xác từ Âu Dương Minh Nguyệt chính diện cùng kim bằng tôn giả giao thủ. Tiêu phàm ở một bên tùy thời xuất thủ, dù sao Âu Dương Minh Nguyệt cũng là ngộ linh kỳ tu sĩ, mặc dù cảnh giới bên trên kém xa kim bằng tôn giả, chắc hẳn cũng có thể kiên trì một lát. Tiểu tử, còn muốn trốn, kim bằng tôn giả giữ tợn cười một tiếng, hai cánh khẽ vỗ, một cỗ ác phong càn quét mà lên. Trong chấp nhoáng, mấy chục trượng khoảng cách lóe lên liền biến mất, hắn liền đến tiêu phàm phụ cận, rũi ra một cái lợi trảo. Hướng tiêu phàm vào đầu bắt xuống dưới, chiêu số cực kỳ đơn giản thô bạo. Đã có được thực lực tuyệt đối, đương nhiên phải lấy tốc độ nhanh nhất, gọn gàng giải quyết vấn đề, cũng không cần phải lại đùa nghịch hoa chiêu gì. Kích phát thể nội tiềm lực, cưỡng ép đem tu vi tăng lên một cảnh giới, loại tình huống này cũng khó có thể bền bỉ. Thời gian kéo phải càng dài, đối kim bằng tôn giả càng là bất lợi mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều hết sức rõ ràng đó chính là tiêu phàm chỉ cần bắt tiêu phàm âu dương minh nguyệt sống hay chết hắn cũng không để trong lòng kim bằng tôn giả đến mức như thế nhanh chóng tiêu phàm không khỏi giật nảy cả mình có không gian thần thông tương trợ hắn thuấn di thuật có thể coi là phải cực kỳ kiệt xuất cơ hồ chưa hề đụng phải thuấn di thuật ở trên hắn đối thủ nhưng rất hiển nhiên đồng dạng xuất thân trời giống chim thánh linh kim bằng tôn giả nằm ngoài sự dự liệu của hắn Dĩ vãng cho tới bây giờ đều là tiêu phàm lấy mau đánh chậm, lần này lại bị kim bằng tôn giả công trở tay không kịp. Long tượng nặng tay, tiêu phàm không kịp ngẫm nghĩ nữa, quát khẽ một tiếng, tay phải mãnh kích mà trước, nghênh đón tiếp lấy. Lập tức cuồng phong gào thét, cự lực cuồn cuộn, ầm vang cùng kim bằng tôn giả lợi chảo đụng vào nhau. Ngay sau đó, tiêu phàm rên lên một tiếng, thân thể như là ra khỏi nòng như đạn pháo, hướng về sau kích bắn đi, nguyên bản hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên nhanh chóng lướt qua một vòng không bình thường đỏ ửng cánh tay phải bên trên máu me đầm đìa một đạo thật dài lỗ hồng từ nhỏ cánh tay một mực kéo đến trên mu bàn tay dài đến hơn một xích sâu đủ thấy xương tiêu phàm từ luyện thành cự linh tộc thiên phú thần thông đến nay lại thêm vô cực long tượng công luyện thể thuật nhục thân cường hoành hơn sa tu sĩ tầm thường cơ hồ lại chưa nhận qua ngoại thương lần này cùng kim bằng tôn giả tay không chém giết lại bị hắn lợi trảo bắt dài như vậy sâu như vậy một vết thương, quả thực là trước nay chưa từng có. Thiên bằng mạnh, danh bất hư truyền, hào tiểu tử, quả thật có chút manh mối, lại ăn ta một chảo. Đối kim bằng tôn giả đến nói, cũng đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn. Rõ ràng bắt lấy tiêu phàm cánh tay, thế mà không có đem cánh tay của hắn trực tiếp vặn xuống tới, còn để hắn chạy mất, coi là thật không tưởng được. Đúng lúc này, đỉnh đầu phích lịch trận trận, một cỗ cường đại khí tức chân áp mà hạ. Kim bằng tôn giả không lo được hướng tiêu phàm tiến công, gấp vội ngẩng đầu bên trên nhìn, chỉ thấy lôi quang tháp sớm đã đến đỉnh đầu của hắn, đáy tháp ngân sắc hồ quang điện tụ tập, ngừng tụ ra một cái to lớn lôi cầu, tựa là hủy diệt khí tức chính là từ cái này lôi cầu bên trên bộc phát ra. Đối cái này hoành bạo lôi cầu, kim bằng tôn giả cũng không mười điểm để ý, ngược lại gắt gao tiếp cận lôi quang tháp, có chút nghi ngờ nói. Chẳng lẽ ta nhìn lầm, đây không phải thiên vương như ý tháp chính phẩm, chỉ là một cái hàng nhái nhưng kia cũng hẳn là là thông huyền linh bảo a à, làm sao uy năng như thế tiểu nghe nói như thế tiêu phàm cùng âu dương minh nguyệt đều kinh hãi thiên vương như ý tháp hàng nhái đều hẳn là thông huyền linh bảo như vậy chính phẩm nên là cái gì tiên thiên tạo hóa chi bảo hay là ngày mai tạo hóa chi bảo thế nhưng là tạo hóa chi bảo sao có thể có thể ra như bây giờ dưới cùng giao diện sợ rằng sẽ cùng giao diện chi lực phát sinh toàn diện xung đột nếu không phải tạo hóa chi bảo bị giao diện chi lực cưỡng ép chân áp linh tính mất hết, hoặc là chính là giao diện trực tiếp sụp đổ. Hai loại lực lượng pháp tác giao chiến, kết cục bình thường đều là như vậy. Đương nhiên, nếu như cái này tạo hóa chi bảo trải qua đặc biệt luyện chế, thật giống như tiêu phàm nuốt ngân rực lôi bằng nội đan đồng dạng, kia lại coi là chuyện khác. Vô cực thiên tôn đã đem lôi quang tháp lưu tại tàng bảo các, tự nhiên là có lý do, sẽ không khiến cho lực lượng pháp tác toàn diện xung đột. Bất quá lúc này, tự nhiên không cách nào mảnh cứu. Đốt, Âu Dương Minh Nguyệt quát khẽ một tiếng, lôi cầu bỗng nhiên bạo liệt hóa thành một đạo thô to vô so ngân sắc lôi trụ hướng kim bằng tôn giả vào đầu đánh xuống hừ kim bằng tôn giả cười lạnh một tiếng thân thể nhoáng một cái nháy mắt liền chuyển qua mấy trượng bên ngoài lôi trụ đánh vào không trung âu dương minh nguyệt cũng không có trông cậy vào một kích kiến công lúc này cổ tay trắng vung lên năm ngón tay gảy nhẹ lôi quang tháp nhẹ nhàng chấn động vô số đạo ngân sắc phích lịch như là như mưa to chút xuống hướng cách đó không xa kim bằng tôn giả bao phủ tới điêu trùng tiểu kỹ, kim bằng tôn giả khinh thường khẽ nói, đối bao phủ xuống ngân sắc phích lịch không tránh không né, phía sau hai cánh lắc một cái, kim quang lóng lánh lông vũ hóa thành hơn 10 thanh phi đao màu vàng óng, nhao nhao hướng giữa không trung lôi quang tháp tật chảm mà đi, đồng thời tay một dương, một cái không gian vòng xoáy trống rỗng nổi lên, đem đầy trời ngân sắc phích lịch đều thu tiến vào vòng xoáy bên trong. Lôi điện chi lực thật ngông cuồng bạo thời điểm, cái này xé rách hư không thủ đoạn liền khó mà chống cự, nhưng bình thường dưới tình hình, không gian thần thông lại là đối phó lôi điện chi lực lợi khí. Đinh đinh đinh, một trận mật như châu khuyên tai ngọc bàn thanh thúy thanh âm vang lên, phi đao màu vàng óng không trở ngại chút nào đánh chúng lôi quang tháp, tại trên thân tháp lưu lại từng đạo vết đao sâu hóm. Ngay sau đó, lôi quang tháp khí thức phóng đại, lóe lên ánh bạc, phi đao màu vàng óng lập tức đồng loạt gào thét một tiếng, như là gặp trọng kích, tranh nhau chen lấn bắn ngược trở về. Đồng thời lôi quang tháp tự động lướt ngang mấy trượng, một đạo so lúc trước càng to lớn hơn lôi trụ không có dấu hiệu nào nổi lên, ẩm vang đánh xuống. Lôi quang tháp tựa hồ bị kim bằng tôn giả hành vi triệt để chọc giận, không đợi Âu Dương Minh Nguyệt thúc đẩy, liền tự động đối kim bằng tôn giả xuất thủ. Kim bằng tôn giả không những không giận mà còn lấy làm mừng, thân thể lắc một cái, đem phi đao màu vàng óng nhao nhao thu hồi lại, thi triển thuấn di thuật, đảo mắt đến mấy trượng bên ngoài, né tránh lôi trụ một kích, hai mắt gắt gao tiếp cận lôi quang tháp, lần nữa lộ ra cực độ thần sắc tham lam, chật chật khen, ta không có nhìn lầm, quả thật không hổ là tạo hóa chi bảo, lại cũng không nghĩ ra, tại dạng này thấp chờ hạ vị giao diệt, lại còn cất giấu tạo hóa chi bảo, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Hắc hắc, tạo hóa, lớn tạo hóa, lập tức quay đầu nhìn về phía đem lôi quang tháp thu về Âu Dương Minh Nguyệt, nói. Tiểu nha đầu, bản tôn người cho ngươi cơ hội ngàn năm một thuở, liền nhìn ngươi có thể hay không bắt lấy. Ngươi nghĩ phi thăng lên giới A. Âu Dương Minh Nguyệt nguyên bản sắc mặt bình thản bên trong mang theo vẻ khinh bỉ, cái này kim bằng tôn giả luôn yêu thích tự cho là đúng, đem bọn hắn xem như ba tuổi tiểu hài đến xem, thi triển một chút không hiểu thấu kế ly gián, nghe lời này, lại cực nhanh hiện lên một vòng kinh ngạc. Nàng quả thật có chút không nghĩ tới, kim bằng tôn giả sẽ đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy tới. Phi thăng lên giới, cái này còn cần hỏi sao, đây là mỗi một tu chân giả tối trung cực mộng tường. Truyền ngôn bên trong, huyền linh thượng giới chính là người tu chân thánh địa, nơi đó linh khí chi dồi dào là dưới cùng giao diện mấy lần chính là gấp mấy chục lần. Ở nơi đó tu luyện, làm ít công to, vượt xa tại hạ cùng giao diện tốc độ tu luyện. Cũng là mỗi một tu chân giả muốn chứng nói trường sinh phải qua đường. Tu luyện tới ngộ linh kỳ về sau, đại đa số lão quái vật mỗi ngày suy nghĩ sự tình, liền là như thế nào sớm ngày đột phá bình cảnh, phi thăng huyền linh thượng giới, theo đuổi chân chính vĩnh sinh chi đạo. Hắc hắc, cho dù đối với các người đến nói, phi thăng lên giới rất gian nan, rất thần bí, nhưng người đừng quên, Bản tôn người chính là từ huyền linh thượng giới xuống tới. Phi thăng sự tình, lại không có người so ta rõ ràng hơn. Ta sớm muộn có một ngày còn muốn trở lại thượng giới đi. Chỉ cần ngươi quy thuận tại ta, hiệp trợ ta bắt lấy cái này vô cực tiểu tử, ta liền mang ngươi cùng một chỗ phi thăng lên giới. Từ nay về sau, ngươi liền thật có thể đi đến vĩnh sinh đại đạo, rốt cuộc không cần lo lắng vẫn lạc. Như thế nào?" Trong giọng nói, cực điểm dụ hoặc sở trường. Âu Dương Minh Nguyệt liền cười khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, một sợi nụ cười thản nhiên, từ nàng ôn nhu hai gò má dần dần dập dần lái đi, mang theo nói không nên lời mỉa mai. Nếu như tại huyền linh thượng giới liền không cần lo lắng vẫn lạc, vậy các hạ lại giải thích như thế nào, ngươi là thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Ngươi nếu không phải tại huyền linh thượng giới không tiếp tục chờ được nữa, sẽ chạy đến cái này chim không thèm ị mê hồn đảo đến. Đây chính là dưới cùng giao diện, kim bằng tôn giả sầm mặt lại, cả giận nói, còn không phải là bởi vì tiêu vô cực gây sự, nếu không thiên bằng đại nhân như thế nào lại phái ta hạ giới?" Âu Dương Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói: "Vậy liền đúng rồi, thiên bằng đại nhân thân là trời sinh thánh linh, còn đều bị vô cực thiên tôn làm cho chật vật không chịu nổi, huyền linh thượng giới lại có thể nào là cực lạc chi địa? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ phi thăng?" Kim Bằng Tôn giả cười lạnh nói, mặt mũi tràn đầy không tin chi ý. Huyền linh thượng giới lại hỗn loạn không chịu nổi, lại mạnh được yếu thua, dưới cùng giao diện người cũng trăm phương ngàn kế nghĩ muốn phi thăng đi lên chỉ ít nhiều một tuyến vĩnh hy vọng sống sót tại cái này cùng giao diện vậy cũng chỉ có vẫn lạc một đường ta xác thực nghĩ phi thăng lên giới lại không nhọc các hạ hao tâm tổn trí đến lúc đó ta tự sẽ nghĩ cách tự sẽ nghĩ cách hắc hắc ngươi cho rằng phi thăng lên giới dễ dàng như vậy a à. cũng không biết có bao nhiêu người chết đang phi thăng lớn thiên kiếp dưới có bản tôn người chỉ điểm liền sẽ không đi đường quanh co ta cam đoan ngươi một lần phi thăng thành công tuyệt đối sẽ không vẫn lạc tại đại thiên kiếp hạ kim bằng tôn giả ngạo nghễ nói tràn đầy tự tin cho dù ai thấy đều không nghi ngờ hắn xác thực có phương pháp như vậy âu dương minh nguyệt cũng không nghi ngờ người này nếu là từ thượng giới xuống tới bản tôn lại đã từng là cực cao đẳng cấp đại năng giả khẳng định biết được một chút người hạ giới không thể nào biết đến bí mật phi thăng lên giới tại hạ giới trong mắt người kia là muôn vàn khó khăn tràn đầy gian nan hiểm trở trong mắt bọn hắn có lẽ bất quá là một bữa ăn sáng cùng đi ra ngoài đi lội thân thích dễ dàng như vậy nhưng Âu Dương Minh Nguyệt không nghi ngờ không có nghĩa là nàng sẽ mắc lừa, chỉ là nhàn nhạt cười, lại không lên tiếng. Nàng nhưng không ngại nhiều kéo dài thời gian, kim bằng tôn giả loại này đặc thù tình hình, khẳng định kiên trì không được quá lâu. Thời gian kéo phải càng dài, đối nàng cùng tiêu phàm liền càng có lợi, bất quá kim bằng tôn giả cũng không phải đèn đã cạn dầu, lập tức liền lấy lại tinh thần, cười lạnh một tiếng, nói. Tiểu nha đầu, đừng đánh mưu ma trước quỷ, muốn cố ý kéo dài thời gian, không có cửa đâu thân thể lắc một cái, hơn 10 thanh phi đao màu vàng óng lần nữa từ phía sau hắn nổi lên. Lấy kim bằng lông vũ hóa thành phi đao, tựa hồ là kim bằng nhất tộc đặc hữu tuyệt kỹ, trọng không sợ, nam tử trung niên đều đã từng thi triển qua. Nhưng lần này, kim bằng tôn giả thi triển thủ pháp, rõ ràng có chút khác biệt. Hơn 10 thanh phi đao màu vàng óng không có vội vã hướng Âu Dương Minh Nguyệt tiến công, mà là tại kim bằng tôn giả đỉnh đầu, làm thành một đóa kim sắc hoa tươi bộ dáng, xoay chậm chậm, ẩn ẩn lộ ra uy áp khí tức. Âu Dương Minh Nguyệt nụ cười trên mặt lập tức thu liễm. Tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh vào đến lôi quang tháp bên trong, vốn đã yên tĩnh lại lôi quang tháp, lần nữa xoay tròn. Trên thân tháp hồ quang điện lượn lờ, một cỗ khí tức cường đại, thấu thể mà ra. Âu Dương Minh Nguyệt thấy rõ ràng, hơn 10 thanh phi đao màu vàng óng nghiễm nhiên tại kim bằng tôn giả đỉnh đầu bố thành một cái trận thế, mà lại cái trận thế này cực kỳ huyền diệu, Âu Dương Minh Nguyệt không nhận ra tới. Cẩn thận, cái này đao trận uy lực rất mạnh, Âu Dương Minh Nguyệt vang lên bên tai Tiêu Phàm thanh âm, có chút lo lắng. Thậm chí ngay cả Tiêu Phàm dạng này trận pháp đại sư, đều nhìn không ra trận thế này chỗ ảo diệu, đây mới là để Tiêu Phàm chân chính lo lắng nguyên nhân. Nhìn không ra pháp trận ảo diệu, liền không cách nào phá giải. Một khi lâm vào pháp trong trận, liền sẽ trở nên cực kỳ bị động. Pháp trận công kích sau khi bắt đầu, chính là tuần hoàn qua lại, cuồn cuộn không dứt, không chết không thôi. Tiểu nha đầu ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng hàng hay là không hàng? Kim bằng tôn giả lạnh lùng trừng ở Âu Dương Minh Nguyệt, nghiêm nghị quát hỏi. Âu Dương Minh Nguyệt lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, kia khinh miệt khinh thường thần thái, chính là tốt nhất hồi phục. Tốt, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy bản tôn người liền thành toàn ngươi. Tiếp chiêu đi, hai tay vừa nhấc, mấy chục đạo pháp quyết đồng thời đánh ra, sắp xếp chỉnh tề hơn 10 thanh phi đao màu vàng óng nhanh chóng xoay tròn, trong chớp nhoáng bốn phía lóe lên, liền không thấy bóng dáng, sau một khắc, lại tại Âu Dương Minh Nguyệt bên người nổi lên, vô tận kim sáng nóng lánh, bỗng nhiên hóa thành hàng trăm hàng ngàn ngọn phi đao, hướng Âu Dương Minh Nguyệt cực chảm mà hạ. Tại Âu Dương Minh Nguyệt trong mắt, lại sớm đã là một loại tình hình khác, dõi mắt chỗ đến, kim quang lóa mắt, chỉ thấy được lè lè phi đao, phải đầy trời, lại không nhìn thấy những vật khác. Không khí bốn phía đồng thời siết chặt, trận pháp cấm chế đã đồng thời khởi động. Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt trầm tính, bấm tay gảy nhẹ, pháp quyết đánh vào đến lôi quang tháp bên trong, lập tức ngân hồ lấp lóe, vô tận phích lịch hướng bốn phía mãnh kích mà đi, nhìn qua đường phi đao càng thêm dày đặc, kỳ thực là lấy công làm thủ, tại phi đao màu vàng óng hướng nàng tiến công trước đó, dự định đoạt trước một bước đem những này phi đao đánh rơi. Hồ quang điện lướt qua, kim quang văng khắp nơi, vô số phi đao hóa thành hư không. Nhưng không dùng Âu Dương Minh Nguyệt thở một ngụm, hư giữa không trung lại hiện ra càng nhiều phi đao màu vàng óng, khí thế hùng hổ hướng Âu Dương Minh Nguyệt cắt mà tới. Hư, đây là ta thiên bằng nhất tộc bản mệnh thiên phú đại trận, người chỉ là một tên hạ giới ngộ linh kỳ tu sĩ, lại có thể nào phá giải được. Dù có tạo hóa chi bảo nơi tay, không sẽ sử dụng cũng là uổng công. Bên cạnh vang lên kim bằng tôn giả cười lạnh thanh âm, mắt nhìn lôi quang tháp, tham lam chi tình ích thịnh. Không nghĩ tới ngủ say mấy chục ngàn năm về sau, một tình lại lại là như thế kinh hỉ không ngừng, chẳng những có cửu linh cây hỗn độn linh thể tiêu thị hậu nhân tự động đưa tới cửa, còn mang kèm theo một kiện tạo hóa chi bảo. Có thể khẳng định, đây là vô cực thiên tôn cho hắn bọn hậu bối lưu lại, không biết dùng phương pháp gì, vậy mà có thể phong ấn tạo hóa chi bảo đại bộ phận phân uy năng, tại hạ cùng giao diện cũng có thể sử dụng. Chỉ cần bắt kia nhân tộc tiểu tử, đem hắn luyện thành thánh linh thân thể, lại thêm thiên vương như ý tháp cái này tại huyền linh thượng giới cũng đại danh đỉnh đỉnh tạo hóa chi bảo, mình chẳng những có thể thành công trở về thượng giới, mà lại từ nay về sau, có thể tung hoành ngang dọc, thành tựu cuối cùng chân chính thánh linh chi vị. Nghĩ đến số vạn năm trôi qua, tiêu vô cực tên kia cũng đã sớm phi thăng tiên giới xưng tôn xưng tổ đi sẽ không đi ngưng lại tại huyền linh thượng giới không phải một lần lại một lần lớn thiên kiếp dưới dù coi như hắn tiêu vô cực thần thông quảng đại nữa đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ cần không có tiêu vô cực kia còn có cái gì phải sợ âu dương minh nguyệt không có thời gian cùng hắn tranh cãi toàn lực thôi động lôi quang tháp từng vòng từng vòng ngân sắc hồ quang điện phun ra ngoài đem liên tục không ngừng đánh tới phi đao màu vàng óng đánh lui nhưng mà dạng này chỉ thủ không công, mạnh hơn phòng ngự hệ thống cũng sẽ xuất hiện lỗ thủng. Bá rốt cục có một ngọn phi đao tránh thoát hồ quang điện công kích, từ ngân sắc phích lịch trong khe hở xuyên qua, hướng Âu Dương Minh Nguyệt cao ngất bộ ngực sữa kích xạ mà tới. Âu Dương Minh Nguyệt bấm tay gảy nhẹ, phụt một tiếng, đánh trúng kia ngọn phi đao đao sống lưng, hồ quang điện lóe lên, phi đao màu vàng óng liền là hóa thành hư không. Âu Dương Minh Nguyệt lại buồn bực hừ một tiếng, gương mặt xinh đẹp hơi biến sắc, cực nhanh hiện lên một vòng ửng đỏ. Cái này phi đao màu vàng óng phía trên bám vào kinh lực, vậy mà mạnh mẽ không bình thường, vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng bên ngoài. Mặc dù nàng nhìn qua dễ như trở bàn tay tiêu diệt cái này ngọn phi đao, hao phí chân nguyên pháp lực khi thật không ít. Cần gấp nhất chính là, căn cứ Âu Dương Minh Nguyệt kinh nghiệm chiến đấu, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chỉ cần phòng ngự hệ thống bị đột phá một lần, tiếp xuống giết tới trước mặt nàng phi đao sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Dù coi như nàng nhanh tay lẹ mắt, có thể đem những này phi đao một một kích rơi, nhưng một lúc sau, chân nguyên pháp lực tiêu hao cũng tuyệt đối không chịu đựng nổi. Không hề nghi ngờ, kim bằng tôn giả bày ra dạng này một cái pháp trận, chính là muốn buộc nàng cứng đối cứng. Lấy mạnh kích yếu, cái này vốn là rất bình thường cũng là ổn thỏa nhất đấu pháp. Dạng này đánh không thể tốt thắng, nhưng cũng quyết không đến mức bại trận. Kẻ lực mạnh thắng lực yếu người bại, thanh thanh sở sở rõ ràng, ai cũng không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi biện pháp. Trừ phi Âu Dương Minh Nguyệt có thể tại chân nguyên pháp lực hao hết trước đó, tìm tới phá giải đao này trận biện pháp. Tiểu nha đầu, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần ngươi chịu hướng ta đầu hàng, bản tôn người lập tức liền tha ngươi. Lúc trước đáp ứng điều kiện của ngươi, cũng giống vậy chắc chắn. Kim bằng tôn giả hắc hắc cười lạnh, dù bận vẫn ung dung nói. Đúng lúc này, bên người hư không một trận gợn nước phản vẹo, tiêu phàm chợt phát hiện thân mà ra, một quyền hướng hắn ngay ngực đánh tới. Giữa hai người thực lực chênh lệch quá mức cách xa, tiêu phàm chỉ có thể tìm kiếm nghĩ cách cùng hắn chém giết gần người, mới có một chút hy vọng sống. Nguyên anh tu sĩ cùng ngộ linh lão quái lẫn nhau liều pháp bảo pháp lực kia thuần ví là tự hành muốn chết. Tiểu tử, ta liền biết ngươi chỉ có như thế một chút tiền đồ. Đối mặt với hung mãnh vô so long tượng nặng tay, kim bằng tôn giả vẫn như cũ không chút hoang mang, lợi trào tìm tòi, liền hướng tiêu phàm thiết quyền nhanh đón tiếp lấy. Hắn không có chuyên môn tu luyện qua luyện thể thuật, nhưng kim bằng tộc nhân nhục thân vốn là so với bình thường tu sĩ nhân tộc mạnh mẽ hơn rất nhiều phanh một tiếng vang thật lớn, thiết quyền cùng lợi trảo trùng điệp đụng vào nhau, tiêu phàm thân thể chấn động, lập tức hướng về sau bay vụt hơn 10 trượng xa, phát ra nhẹ nhàng tiếng rên rỉ. Ngộ linh trung kỳ lão quái vật, quả nhiên xa so hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm cường đại. Cơ hồ hoàn toàn không có thủ thắng hy vọng, nguyên bản không có gì bất lợi long tượng nặng tay, cũng mất đi uy lực. Đã các ngươi vợ chồng tình nặng, vậy bản tôn người liền thành toàn các ngươi trước giải quyết tiểu nha đầu kia, lại từ từ thu thập ngươi không muộn. Kim bằng tôn giả khinh miệt liếc xa xa tiêu phàm một chút, thân thể lắc một cái, hai cánh bên trên lại lại bay ra mấy chục mai kim sắc lông vũ, hóa thành hơn 10 thanh chiếu nặng phi đao màu vàng óng, nhanh như như mưa rào bay vào đao trong trận, trong chốc lát, đao trận khí tức càng thêm cuồng bạo. Tiêu phàm nghe tới Âu Dương Minh Nguyệt hử nhẹ âm thanh. Rất hiển nhiên, Âu Dương Minh Nguyệt thụ thương, ngay sau đó, lại là một tiếng hử nhẹ, tiêu phàm song mi bỗng nhiên một dương, không do dự nữa, ống tay áo lắc một cái, một đạo thảm ánh sáng trắng mang bắn ra, một tiếng thật dài chim hót thẳng lên cửu tiêu, chấn động thiên địa. Ngân dược chim, kim bằng tôn giả đầu tiên là giật mình, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn nhìn ra được, đầu kia xương chim là ngân dược chim khung xương luyện chế mà thành, trên thân lộ ra cực kỳ khí thức quỷ dị, không giống như là khôi lỗi, cũng không giống là ma ngẫu, tựa hồ là một loại nào đó vật sống. Một đầu tái sinh ngân dược chim hài cốt, bất quá lập tức, kinh ngạc lại chuyển biến làm khinh thường. Audio điện tử võ tấn bền. Tại dạng này dưới cùng giao diện ngân dược chim có lẽ là rất cường đại yêu cầm nhưng ở huyền linh thượng giới ngân dược chim bất quá là mang theo bộ phân thánh linh huyết mạch hải không linh cầm thôi. Trong đó thánh linh huyết mạch tương đối nồng đậm, có lẽ có cơ hội tu luyện tới hợp thể thậm chí là cảnh giới đại thừa nhưng mà từ đầu tới cuối không có khả năng cùng trời sinh thánh linh đánh đồng. Kim bằng tôn giả thân là thiên bằng hóa thân đối hết thảy không phải thánh linh chủng tộc đều không lọt nổi mắt xanh. Huống chi đầu này ngân dược chim chỉ còn lại có một bộ khung xương, coi như dùng bí pháp từng tế luyện, cũng chỉ có chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu vi, tại kim bằng tôn giả xem ra, thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái, hoàn toàn không quan trọng gì. Cho dù cường đại như tiêu phàm dạng này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng chỉ thường thôi. Thật muốn luận uy hiếp, còn không bằng kia hai đầu chạy chối chết thiết bối đao lang đâu. Nếu hắn không có được cực kỳ cường đại thần hồn chi lực, chỉ là một tên bình thường mộ linh sơ kỳ tu sĩ, sợ là thật muốn bị kia hai đầu con bọ ngựa làm đến luống cuống tay chân đâu dùng cái này đồng thời tiêu phàm bấm tay gảy nhẹ một giọt đỏ chói máu tươi bỗng nhiên bay lên a à, kim bằng tôn giả lúc này là thật lấy làm kinh hãi hắn vậy mà tại cái này giọt máu tươi bên trong cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt thánh linh khí thức mãnh liệt đến phảng phất cái này giọt máu tươi liền đến từ trời sinh thánh linh mà lại là trưởng thành đã lâu thánh linh một giọt thánh linh chân huyết thế mà ra như bây giờ dưới cùng giao diện xuất hiện tại một tên nguyên anh tu sĩ trong tay trong lúc nhất thời kim bằng tôn giả là thật có chút làm không rõ ràng vô cực thiên tôn cho tiêu phàm lưu lại thủy tổ tàng bảo các hắn lại làm sao biết rồi mắt thấy âu dương minh nguyệt bị nhốt thụ thương mặc dù biết rõ sử dụng lôi bằng chân huyết sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng tiêu phàm hay là không chút do dự giọt kia đỏ trói thánh linh chân huyết bay lên trực tiếp dán tại tiêu phàm trên chán lập tức lóe lên liền không gặp tung tích bị tiêu phàm hấp thu sạch sẽ sau một khắc, một cỗ cường đại đến cực điểm khí thức, bỗng nhiên từ tiêu phàm thể nội bộc phát ra, nháy mắt liền đạt tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, chỉ kém một bước cuối cùng, tùy thời đều có thể bước vào mộ linh kỳ cảnh giới. Cùng kim bằng tôn giả cách sử dụng, không có sai biệt. Chỉ bất quá kim bằng tôn giả là tự mình hại mình nhục thân. Tiêu phàm thì là mượn nhờ ngoại lực, liền hậu quả mà nói, theo lý hẳn là kim bằng tôn giả phương pháp đối thân thể tạo thành tổn thương muốn nghiêm trọng hơn nhiều, đồng thời hẳn là mãi mãi tổn thương một đầu ngân xí đại bằng hư ảnh, từ tiêu phàm phía sau bay lên, sắt mỏ như câu, khí thế khinh người, mặc dù chỉ là một cái hư ảnh. Lại phảng phất thực thể, kia cỗ bế nghế hết thảy ngạo nghễ thần thái, sôi nổi mà ra, hai con mắt hướng bên này quét qua, kim bằng tôn giả lập tức trong lòng rung mạnh. Hít vào một ngụm khí lạnh, hư ảnh lập tức hướng tiêu phàm trên thân bổ một cái, liền dung nhập tiêu phàm thể nội, không thấy bóng dáng. Sau một khắc, tiêu phàm nhún người nhảy lên, cả người đều hóa thành một đầu ngân xí đại bằng, dương cánh hơn 10 trượng. Như đám mây che trời, hướng giữa không trung xương chim bổ nhào mà đi. Trong khoảnh khắc, cả hai liền hợp hai là một, chỉ thấy xương chim trắng toan toát xương trên kệ. Mọc ra từng khối huyết nhục, từng đầu mạch máu cùng từng mảnh từng mảnh da thịt, từng đạo lông vũ, uyển như là dục hỏa trùng sinh, toàn bộ quá trình rõ ràng vô so. Chỉ thấy tiêu phàm cùng xương chim đều đã biến mất không thấy gì nữa, một đầu chiều cao hơn 10 trượng, mắt ưng thiết chảo kiện vũ như ngân thánh cầm, uy phong lẫm lẫm xuất hiện trên bầu trời, trên thân khí tức tăng vọt, đảo mắt liền đột phá nguyên anh kỳ ràng buộc, trực tiếp hướng tiến vào hiểu linh kỳ. Ngân dực lôi bằng, kim bằng tôn giả thì thảo nói, hai mắt trợn thật lớn. Vừa rồi tiêu phàm nuốt máu tươi, chính là lôi bằng chân huyết. Khó trách hắn thánh linh huyết mạch như vậy nồng đậm, hắn căn bản chính là trực tiếp uống thánh linh chi huyết, kiêu huyết mạch có thể không nồng đậm a. À. Tiêu phàm biến thành ngân dực lôi bằng ngửa mặt lên trời huyết dài, hai cánh khẽ vỗ, phóng lên tận trời, thẳng tới bầu trời chi đỉnh, thoáng qua liền không gặp tung tích. Cũng không biết là tại cực cao trên bầu trời bay lượt, hay là lấy phong độn thuật ẩn nấp hành tung. Ngân dược lôi bằng thế nhưng là trời sinh phong lôi hai thuộc tính thánh linh, phong độn thuật có một không hai thiên hạ, dù coi như là kim sĩ đại bằng, cũng có vẻ không bằng. Hư, giả thân giả quỷ, coi là dạng này liền có thể lừa ai. Kim bằng tôn giả lập tức lấy lại tinh thần, hư lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, ống tay áo lắc một cái, một cái cỡ nhỏ không gian vòng xoáy càn quét mà ra, ba cái lông vũ biến thành phi đao màu vàng ống, theo sát vòng xoáy về sau, hướng về phía trước bắn ra. Ngoài ba trường hư không một trận gợn nước vặn vẹo, tiêu phàm nổi lên. Người thanh niên này, dáng người, tướng mạo thậm chí khí tức đều cùng tiêu phàm giống nhau như đúc, chợt nhìn lại, 10 cái sẽ có 9 người đem hắn xem như là tiêu phàm. Khác biệt duy nhất, chỉ sợ cũng ở chỗ cái này tiêu phàm thần thái tương đối cứng nhắc đạm mạc, cùng chân thực tiêu phàm có chỗ khác biệt vừa vừa hiện thân, liền hô một tiếng, một trường hướng kim bằng tôn giả đánh tới, cũng là cuồng phong gào thét, kinh lực kinh người. Triệu Linh Phù, đây là thiên diệu thần phù bên trong ghi lại một loại thần bí nhất phù lục, triệu hoán đi ra phù linh, chẳng những có thể lấy phục chế bản tôn bề ngoài tướng mạo, còn có thể có được bộ phận thần thông. Thần thông cao thấp, liền là chế phù vật liệu cùng chế phù sư bản thân tu vi cao thấp. Vật liệu là cực dai vật liệu, chế phù sư tiêu chuẩn liền hơi có khiếm khuyết, tạm thời còn chỉ có thể vẽ nông cạn nhất triệu linh phù triệu hoán đi ra phù linh nhìn qua uy phong lẫm liệt thực thì chỉ có thể phát huy ra bản tôn ba bốn thành công lực thần thông cái này một cái lòng tượng nặng tay lại có thể nào cùng rồng thực sự tượng nặng tay đánh đồng suy 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 ba tiếng nhẹ vang lên quá khứ phi đao màu vàng óng từ phù linh thân bên trên xuyên thẳng mà qua phù linh lập tức từng mảnh vỡ vụn tiêu tán ở hư giữa không trung loại này thấp nhất chờ phù linh dùng tới đối phó một tên ngộ linh trung kỳ lão quái vật tự nhiên là một kích diệt sát, ngay cả nửa phân chỗ trống để né tránh đều không có. Nhưng mà thứ hai phù linh, nhưng lại tại một phương hướng khác vô thanh vô tức hiện thân mà ra, khoảng cách kim bằng tôn giả chỉ có hai trượng xa. Tên này phù linh, song tay nắm chặt viêm linh chi nhận, một đao màu lam nhạt đao mang, hướng kim bằng tôn giả tật bổ mà đến, lóe lên liền đến hắn trên đỉnh đầu. Kim bằng tôn giả tiếng hừ lạnh bên trong, không tránh không né, một trường đánh ra, lập tức cuồng phong gào thét, phá mặt như đao phù linh như bị sét đánh, khoảnh khắc tiêu tán, hóa thành vô hình. Điêu trùng tiểu kỹ, dạng này tiểu thủ đoạn, dù coi như người có trăm dạng ngàn dạng, thực lực quá yếu, cũng bất quá là trò cười thôi. Hay là bằng bản lĩnh thật sự một quyết thắng thua tốt. Kim bằng tôn giả cười lạnh liên tục, đúng lúc này, một mảnh to lớn bóng tối, bỗng nhiên đặt ở đỉnh đầu của hắn. Kim bằng tôn giả vội vã ngẩng đầu đi lên, chỉ tăng trưởng đạt hơn 10 trượng ngân dược lôi bằng, đã lặng yên không một tiếng động tại đỉnh đầu hắn hiện thân mà ra móc sắt móng vuốt cách hắn trên đỉnh đầu bất quá vài thước xa kim bằng tôn giả hai cánh khẽ vỗ di hình hoán vị nháy mắt liền đến mấy trượng bên ngoài khó khăn lắm tránh thoát lợi chảo sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái chớ nhìn hắn một mực dù bận vẫn ung dung nói thật nhẹ nhàng tự tại kỳ thật tiêu phàm một chảo này hắn thật đúng là không có có thể kịp thời phát hiện ngân dược lôi bằng phong độn thuật thiên hạ vô song tiêu phàm cùng xương chim hợp làm một thể cố nhiên tính không được là chân chính ngân dược lôi bằng nhưng cũng có thể phát huy ra lôi bằng một tia thiên phú thần thông. Kim Bằng Tôn giả một cái không quan sát, kém chút liền mắc lừa. Rất tốt, không nghĩ tới Tiêu Vô Cực hậu nhân, như vậy gian trá. Ngân Dực Lôi Bằng liền cười, phát ra tiêu phàm thanh âm, lạnh nhạt nói: "Đây là ta nghe nói qua buồn cười nhất trò cười, người này lãnh khốc khát máu, xem nhân mạng như cỏ rác, đối với mình đồng tộc vãn bối đều là không chút lưu tình thống hạ sát thủ, lại ở đây chỉ trích người khác gian trá, quả thực chính là khôi hài." tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút loạn thất bát tao tiểu thủ đoạn liền có thể thắng ta, nói cho ngươi, kia không dùng. Tại tu chân giới, cho tới bây giờ đều chỉ tin tưởng thực lực tuyệt đối. Kim bằng tôn giả một tiếng quát lớn, hai cánh mở ra, hóa thành một nói kim sắc thiểm điện, hướng tiêu phàm sông tới. Là thật biến thân, cả người đều hóa thành thiểm điện, đem mình biến thành binh khí. Ngân rực lôi bằng lại không muốn cùng hắn liều mạng, cũng là hai cánh khẽ vỗ, đảo mắt liền từ biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi trốn chỗ nào, kim bằng tôn giả vồ hụt, bắt đầu bị tiêu phàm chọc giận, nhoáng một cái hóa thành nhân hình, hai mắt hung tợn hướng tứ phương quét qua, miệng bên trong hét to lên tiếng, sau một khắc, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn hướng đông bên cạnh đánh tới. Mặc dù tiêu phàm phong độn thuật kỳ diệu vô so, hắn lại như trước vẫn là cảm ứng được tiêu phàm vị trí, liền trốn ở hắn phía đông hơn 10 trượng bên ngoài, theo gió che đậy hình, toàn bộ thân thể to lớn đều che đậy trong gió. Đúng lúc này, phích lịch một tiếng, vàng óng ánh lôi quang tháp từ đao trong trận bắn ra xoay tròn lấy đến đỉnh đầu của hắn âu dương minh nguyệt theo sát phía sau năm ngón tay luân chuyển từng đạo pháp quyết nhanh chóng vô cùng bắn vào đến lôi quang tháp bên trong chuyện gì xảy ra lần này kim bằng tôn giả là thật sướng sờ ngơ ngác một chút làm sao bỗng nhiên ở giữa bản mệnh thiên phú đại trận liền phá để âu dương minh nguyệt chạy ra đồng thời không nói hai lời liền đối với hắn ra tay lần này nhanh hơn thiểm điện cho dù kim bằng tôn giả đã có hiểu linh trung kỳ tu vi tạo nghệ, bất ngờ không đề phòng, cũng đã không kịp làm bất luận cái gì lẩn tránh né tránh, càng không kịp tế lên bảo vật chống đỡ, chỉ có thể nhấc lên trong đan điền hơi thở, đem toàn thân chân nguyên pháp lực nháy mắt triệu tập đến đầu bộ, một lần tính thả ra, ngạnh sinh sinh cùng lôi điện chi lực đối kháng. Oanh một tiếng, ngân sắc hồ quang điện nháy mắt đem kim bằng tôn giả bao phủ. Âu Dương Minh Nguyệt không trần chờ chút nào do dự, mười ngón tiêm tiêm, càng nhiều chân nguyên pháp lực phi tốc rót vào bảo trong tháp, chuẩn bị lại cho hắn phát động một kích chí mạng. Lại chỉ nghe phích lịch đại tác, kim bằng tôn giả từ trên lôi hải bắn ra, nháy mắt liền tới hơn 10 trượng bên ngoài, trên lưng kim sắc lông vũ hơi có tán loạn, khí tức cũng so sánh với lúc trước yếu một chút. Dù sao cứng như vậy lay lôi quang tháp, vẫn là để hắn thụ thương không nhẹ. Kim bằng tôn giả nâng tay khẽ vẫy, mấy chục mai phi đao màu vàng óng bỗng nhiên hóa thành mấy chục chi kim sắc lông vũ, Nhao nhao bay trở về đến hai cánh của hắn phía trên, kim quang lóng lánh, lóa mắt sinh huy. Vừa mới còn tại vận chuyển thiên phú thần thông đại trận, đảo mắt liền bị chính hắn thu lại. Mèo một tiếng ngạo kiều thở nhẹ, bóng đen lấp lẽ, một đầu mèo đen từ đao trong trận tâm bắn ra, khoảnh khắc đến hơn 10 trượng bên ngoài, quang mang lấp lánh bên trong. Mèo đen biến thành một tên toàn thân áo đen, mũm mĩm hồng hồng thanh tú động lòng người thanh xuân Mỹ thiếu nữ, nhìn qua kim bằng tôn giả, nhếch miệng cười một tiếng quỳ thủy thánh linh thật mắt mặc kỳ lân huyết mạch hậu duệ. Kim bằng tôn giả lại là giật mình, kinh ngạc nói. Ta minh bạch, nguyên lai là người vật nhỏ này đang quấy rối. Người bây giờ mới biết, thực ngốc, hắc lân cười hì hì nói, chép miệng, biểu thị mình đối kim bằng tôn giả trí thông minh có chút bất mãn. Kỳ thật cái này thật đúng là không thể trách kim bằng tôn giả đần, thực tế là tiêu phàm hoa văn trồng chất, hoàn toàn hấp dẫn kim bằng tôn giả chú ý, hắc lân lại thần không biết quỷ không hay lặn ra đi, thật mắt chi quang nhất cử xé mở đao trận, Âu Dương Minh Nguyệt thừa cơ thoát khốn mà ra, không khách khí chút nào cho Kim Bằng Tôn giả một chút tốt. Âu Dương Minh Nguyệt tại đao trong trận thụ thương, lần này xem như hòa nhau. Đối Hắc Lân trêu chọc, Kim Bằng Tôn giả mảy may cũng không để trong lòng, lại gắt gao tiếp cận Hắc Lân, trầm giọng nói: "Ngươi mang theo trong người thứ gì?" Hắc Lân rõ ràng đứng trước mặt của hắn, chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách, lấy thần niệm chi lực đảo qua đi, hắn lại cơ hồ không cảm ứng được Hắc Lân tồn tại, cần nhiều lần tăng lớn thần niệm chi lực mới có phát giác. Đối kim bằng tôn giả đến nói, đây là cực kỳ hiếm thấy tình hình. Hắc lân bất quá là một đầu hóa hình trung kỳ tiểu tiểu linh thú thôi, dù coi như có thật mắt mặc kỳ lân huyết mạch, cũng không làm đại sự. Song phương thần hồn chi lực tranh lệch lớn như vậy, quả quyết không có khả năng trốn qua mình thần niệm điều tra. Trừ phi nàng mang theo trong người một loại nào đó có thể che đậy thần niệm điều tra pháp bảo. Bất quá loại pháp bảo này tại song phương thần hồn chi lực chênh lệch khổng lồ như thế dưới tình hình còn có thể phát huy tác dụng, đủ thấy bất phàm, chính là tại huyền linh thượng giới, cũng là khó gặp tốt bảo vật. Hắc lân hì hì cười một tiếng, nói, lệch không nói cho ngươi, đừng nhìn nàng hồn nhiên vô so, nhìn qua không tim không phổi, nhưng thủy chung cùng kim bằng tôn giả duy trì vài chục trượng khoảng cách. Dù sao song phương cảnh giới cách biệt quá xa, nàng nhưng không đảm đương nổi kim bằng tôn giả một kích chịu uy. Bóng đen lóe lên, ngân dược lôi bằng tại hắc lân bên người nổi lên Đảo mắt lại hóa thành một bộ bạch bào tiêu phàm vẫn như cũ vững vàng duy trì ngộ linh kỳ tiêu chuẩn cùng lần trước tại long thần đảo tướng so lần này hợp thể chi thuật rõ ràng muốn nâng cao một bước cuối cùng khi đó tiêu phàm vẫn chỉ là nguyên anh trung kỳ cảnh giới mà lại là lần đầu cùng xương chim hợp hai là một thuộc về thăm dò tính chất kinh lịch lần thứ nhất về sau liền thuần thuộc phải nhiều biến hóa tùy tâm mà lại tại dự đoán lại chuẩn bị tình huống dưới lấy lôi bằng tinh huyết cưỡng ép kích phát thể nội tiềm lực, đối thân thể tổn thương cũng kém xa mấy lần trước chi rất. Tiêu y thánh chi danh, không phải gọi không, hắc lân mỉm cười, cổ tay trắng lật một cái, một đạo nhìn qua đã có chút tàn tạ ngọc phù, đưa tới tiêu phàm trong tay. Nguyên hư phù, kim bằng tôn giả trong mắt cực nhanh hiện lên vẻ kinh ngạc. Trách không được mình điều tra không đến hắc lân tung tích, nguyên lai nàng vậy mà tùy thân mang theo loại này bên trên cổ linh phù. Cho dù tại huyền linh thượng giới, Nguyên hư phù cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu tốt bảo vật, một khi tại giao dịch hội bên trên hiện thân. Tất nhiên sẽ gây nên vô số tu sĩ cấp cao tranh đoạt. Hắc lân lấy ra đạo này ngọc phù, mặc dù cảm giác trên có chút thô ráp, tựa hồ không phải chính phẩm nguyên hư phù, chỉ là cái nào đó hàng nhái, nhưng hiệu quả cũng đã rất không tệ. Nguyên lai đạo phù lục này gọi nguyên hư phù, tiêu phàm tiếp nhận ngọc phù, nhẹ gật đầu, đây là đang thất dạ giới thiên ma thành thời điểm, từ gió tây đảo ô ra truyền nhân trong tay đổi lấy ẩn thân phù, cho tới nay tiêu phàm đều chưa từng vận dụng. Bây giờ mắt thấy Âu Dương Minh Nguyệt nguy cấp, cái này mới đem giao cho Hắc Lân, để nàng lặng yên lặn ra. Nhất cử phá trận, kim bằng tôn giả sắc mặt chìm xuống dưới, nguyên lai tưởng rằng cưỡng ép tăng lên nhục thân cảnh giới, triệt để kích phát tiềm lực về sau, muốn bắt giữ cái này nhân tộc tiểu tử dễ như trở bàn tay, ai ngờ hắn lại là như thế khó chơi. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bây giờ càng là ngay cả nguyên hư phù loại này bên trên cổ linh phù đều móc ra, xem ra không cẩn thận mình tính toán liền có khả năng thất bại không phải do kim bằng tôn giả suy nghĩ nhiều Âu Dương Minh Nguyệt đã từ từ mà lên tung lên trên trời hai tay khoanh bấm quyết miệng lẩm bẩm trước mắt lôi quang tháp kim quang đại phóng trong chốc lát khắp thiên vân hà lăn lộn vô tận vàng bạc hai màu lôi điện từ trong hư không liên tục không ngừng xông ra điên cuồng hướng lôi quang tháp tụ tập mà đi một đoàn kim sắc lôi điện tại Âu Dương Minh Nguyệt phía sau không ngừng lấp lánh tóc trắng bay múa, váy đỏ phiêu động, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng ở giữa không trung dần dần ngưng tụ. Âu Dương Minh Nguyệt cũng là không thèm đếm xỉa, đem trong cơ thể mình mỗi một phân tiềm lực đều kích phát ra tới. Nàng vừa mới tiến cấp ngộ linh kỳ không bao lâu, mới khó khăn lắm vững chắc bước đầu cảnh giới, cứ như vậy liều lĩnh liều chết đánh nhau, thực tế không phải trí giả gây nên, chỉ là tình thế cách cấm, không thể không nhưng. Hỏa thiêu lông mày mau lại chú ý trước mắt lại nói nếu để cho cái này huyền linh thượng giới đến lão quái vật thong dòng nghĩ kỹ cách đối phó, nàng cùng tiêu phàm hôm nay đều mơ tưởng sinh ly nơi đây. Chớ có cản rỡ, kim bằng tôn giả một tiếng gầm thét, toàn thân khớp xương đông đốc loạn hưởng, thân thể đột nhiên tăng vọt, bỗng nhiên biến thành thân cao hơn 10 trượng cự nhân, tay phải vừa nhấc kim sáng lóng lánh ở giữa, một thanh dài đến hơn 10 trượng kim sắc cự nhận nổi lên, kim bằng tôn giả hai tay nắm ở chuôi này cự nhận, hai mắt sáng ngời, gắt gao tiếp cận không trung âu dương minh nguyệt cự nhận bên trên truyền ra đến khí thế mạnh, trước nay chưa từng có. Bản mệnh lông vũ, kim bằng tộc tựa hồ cùng cái khác thánh linh hậu duệ có chỗ khác biệt, mỗi người chân chính bản mệnh lông vũ chỉ có một viên. Cái này mai bản mệnh lông vũ, thì hội tụ kim bằng người suốt đời tinh khí thần, dùng cái này huyễn hóa mà thành cảm thấy binh khí pháp bảo, uy lực xa so bình thường lông vũ phải cường đại hơn nhiều. Giờ này khắc này, vô tận vàng bạc hai màu lôi điện, đã triệt để đem lôi quang tháp cùng Âu Dương Minh Nguyệt thân hình bao phủ đốt, trong biển sấm sét, Âu Dương Minh Nguyệt một tiếng duyên dáng gọi to. Ầm ầm nổ vang, lôi hải quay cuồng lên, từng đầu kim sắc lôi điện hóa thành tơ mỏng, từ trên lôi hải một chút xíu rút ra, phảng phất một cái bàn tay vô hình, đang dùng những vàng bạc này hai màu sợi tơ đang bện một bức họa. Lóa mắt hào quang chói mắt phía dưới, bức đồ án này dần dần thành hình. Một đầu vàng bạc hai màu giao long, dần dần ở giữa không trung nổi lên, ngẩng đầu trừng mắt, lợi trảo như câu, toàn thân vảy màu vàng kim lập lòe tỏa sáng, trên người vòng quanh một vòng lại một vòng ngân sắc hồ quang điện. Lôi long, tật, Âu Dương Minh Nguyệt lại là một tiếng duyên dáng gọi to. Lôi long ngửa đầu thét dài, dài chừng 10 trượng thân thể uốn éo, liền hướng kim bằng tôn giả biến thành cự nhân bổ nhào mà tới. Từ xưa đến nay, trời giống chim thánh linh liền cùng giao long loại thánh linh không phải rất thích hợp. Nghe đồn rằng, kim sĩ đại bằng điểu là lấy độc long làm thức ăn, trong cả đời, thôn vệ độc long vô số, đến trước khi chết. Gia long nôn độc, kim xí đại bằng không cách nào lại ăn, liền trên dưới tung bay 7 lần mà chết, sau khi chết nhục thân thiêu hủy, chỉ còn lại có một viên kim sắc lưu ly xá lợi tử. Dạng này nghe đồn, tự nhiên là thần thoại thành ở riêng nhiều. Không đủ tin tưởng, nhưng cũng từ khía cạnh nghiệm chứng trời chim cùng giao long ở giữa quan hệ thù địch. Cái này lôi long mặc dù không phải trời sinh thánh linh, thậm chí không phải nhục thân, nhưng giao long hình dạng, đã để kim bằng tôn giả 10 điểm khó chịu. Kim bằng tôn giả lúc này hét lớn một tiếng, hai tay vung vẩy kim sắc cự nhận hướng lên minh kích mà đi âm vang một tiếng vang thật lớn kim sắc cự nhận liền chống đỡ dao long chân trước lập tức liền cứng tại nơi đó cả hai tương giao nháy mắt vàng bạc hai màu lôi long bỗng nhiên lắc một cái phảng phất nhận một loại nào đó trọng kích nguyên bản ngưng kết vô so uyển như thực thể thân thể phát ra gợn nước vặn vẹo ba động tựa hồ ngăn cản không nổi liền muốn tiêu tán thành vô hình trong biển sấm sét âu dương minh nguyệt lần nữa duyên dáng gọi to vô số vàng bạc hai màu lôi điện chen chúc mà ra rót vào lôi long thể nội lập tức liền một lần nữa đem lôi long vững chắc xuống răng rác kim bằng tôn giả đứng chỗ đứng cứng rắn vô so nham thạch bỗng nhiên vỡ vụn hóa thành bột mịn cự nhân hai cái chân nhỏ chui vào đến bột đá bên trong Trừng hơn một trượng chi sâu hai tên ngộ linh kỳ đại năng tu sĩ giao phong đánh cho không gian đổ sụp đều là chuyện thường hừ ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu kim bằng tôn giả phẫn nộ quát Lôi Hải chỗ sâu, Âu Dương Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp đỏ thắm như máu, hiển nhiên toàn thân mỗi một phân tiềm lực đều đã bị kích phát. Sau trận chiến này, nếu như chiến bại, vậy liền vạn sự đều yên. Dù coi như chiến thắng, cũng sẽ bệnh nặng một trận, vừa mới vững chắc cảnh giới cố gắng, chỉ sợ đều uổng phí, hết thảy lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Bất quá lúc này sớm đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể dốc hết toàn lực, đem mình kinh mạch chỗ sâu mỗi một giọt lực lượng đều nghiền ép ra. Đánh trước thắng một trận lại nói, khác đều không lo được bên kia toa tiêu phàm đã sớm không thấy bóng dáng hắc hắc dù coi như người có nguyên hư phù vậy thì thế nào một cái hàng nhái mà thôi chẳng lẽ còn thật có thể giấu giếm được thần niệm chi lực của ta kim bằng tôn giả cười lạnh liên tục lần nữa tăng lớn đối cự nhận pháp lực rót vào lấy hắn phong phú vô so kinh nghiệm chiến đấu hắn tự nhiên biết từng cái tiêu diệt tầm quan trọng như luận như thế nào đều muốn trước diệt đi một cái chỉ cần Âu Dương Minh Nguyệt một đổ còn lại tiêu phàm một thân một mình coi như hắn lại hoa văn trồng chất cũng không đáng lo lắng bị bắt chỉ là vấn đề thời gian nếu như hắn chỉ là một vị hàng thật giá thật hạ giới ngộ linh kỳ tu sĩ cho dù tiêu phàm có chỉ là nguyên hư phù phục chế phẩm hắn cũng không dám khen dạng này cửa biển nhưng hắn thần niệm chi lực ở xa ngộ linh kỳ phía trên ngược lại là có thể dạng này mạo hiểm bằng không bị hai cái này tiểu bối tả hữu kiềm chế trận chiến này không biết muốn đánh tới khi nào hắn loại trạng thái này nhưng kiên trì không được lâu như vậy. Lúc này, bốn phía mấy cái phương hướng đều lộ ra tiêu phàm khí tức. Phù Linh, đối với những này chỉ có thể phát ra bản tôn ba bốn thành uy lực Phù Linh, kim bằng tôn giả tự nhiên không thèm để ý chút nào, miệng lẩm bẩm trên thân kim sáng nóng lánh, thả ra một tầng dày đặc vòng phòng hộ. Bất quá nhưng cũng âm thầm sợ hãi thán phục, họ tiêu này tiểu tử, thật đúng là tại trên bùa chú dưới tiền vốn lớn. Hắn mặc dù không phải chế phù tông sư, nhưng cũng biết, muốn vẽ dạng này tinh diệu cao minh phù lục thời gian hao phí cùng chân nguyên pháp lực thật đúng là không ít thậm chí còn có thể ở một mức độ nào đó chỉ hoãn mình tu luyện tiêu phàm một hơi thả ra sáu cái triệu linh phù coi là thật là đại thủ bút nhưng dưới mắt những ngày ngày bình thường khó gặp triệu linh phù lại chẳng qua là nhiễu người tai mắt mà thôi kim bằng tôn giả thần niệm chi lực toàn bộ triển khai đối những cái kia phù linh làm như không thấy chỉ là toàn lực tìm kiếm tiêu phàm bản tôn bỗng nhiên ở giữa Kim bằng tôn giả khóe miệng hiện lên một tia nhe răng cười, hai tay bỗng nhiên co lại, đem kim sắc cự nhận từ lôi long lợi chảo ở giữa thu hồi lại, miệng bên trong một tiếng quát lớn, giơ cao kim sắc cự nhận, hướng về trái phía sau hướng, một đao bổ ra ngoài. Một đao này nhanh như thiểm điện, thế như bôn lôi. Cạn kiệt kim bằng tôn giả toàn lực, một tiếng kêu thảm, một bóng người tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ kim đao phong lưỡi đao dưới bắn ra, người còn giữa không chung, đã phun ra dưới vô tận huyết phú. Hiền nhưng đã tại Kim bằng tôn giả một kích toàn lực dưới thân chịu trọng thương. Cái này là người sống sờ sờ, không phải phú linh. Muốn đánh lén ta, không có cửa đâu. Kim bằng tôn giả cười lạnh, tràn đầy vẻ đắc ý. Nhưng sau một khắc, Tiếu Dung bỗng nhiên ngưng kết, hai mắt trợn thật lớn, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Mặc dù hắn không biết bị hắn một đao đánh bay người này, lại có thể khẳng định người này không phải là Tiêu Phàm, không phải Âu Dương Minh Nguyệt, cũng không phải Hắc Lân. Ngươi là ai? đây là một nữ nhân, áo đen váy đen, diễm mỹ vô song, chỉ là hình dung 10 điểm lạnh lùng, cố nhiên bản thân bị trọng thương, khạc ra máu không thôi, trên mặt lại chỉ thấy lãnh diễm, không gặp thống khổ. Thiên diệu tiên tử, cái này bỗng nhiên xuất hiện, vô thành vô tức muốn tiếp cận kim bằng tôn giả nữ nhân, vậy mà là thiên diệu tiên tử. Một cảm ứng được thiên diệu tiên tử trên thân cực giống tiêu phàm khí tức, kim bằng tôn giả lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, lập tức quá sợ hãi. Nếu như hắn một đao đánh bay chính là thiên diệu tiên tử, kia tiêu phàm ở đâu? Tiêu phàm ngay tại đỉnh đầu của hắn, ngay tại hắn ra chiêu công kích thiên diệu tiên tử thời điểm, đỉnh đầu hắn không gian vô thanh vô tức vỡ ra một cái khe, to lớn ngân rực lôi bằng hiện thân mà ra, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ chi ý. Không tốt, kim bằng tôn giả quát to một tiếng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn cấp tốc né tránh. Chỉ tiếc hết thảy đều đã không kịp, thiên diệu tiên tử cam mạo kỳ hiểm, giả mạo tiêu phàm, cố ý đưa đến hắn đao phong phía dưới, vì chính là cho tiêu phàm tranh thủ cái này một kích tất chúng cơ hội cơ hội như vậy tiêu phàm tuyệt sẽ không bỏ qua không đợi kim bằng tôn giả bỏ chạy cứng như kim thiết lợi chảo đã lăng không vồ xuống kim bằng tôn giả kêu thảm nửa tiếng ngân dược lôi bằng thiết chảo từ hắn trên đỉnh đầu đâm vào cùng lúc đó hồ quang điện đại tác lôi bằng nháy mắt toàn thân trên dưới đều trở nên lôi lóng lánh. một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức phun ra ngoài dày đặc vô so mậu thổ thần lôi trong chốc lát xuyên qua kim bằng tôn giả toàn thân. Quanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, kim bằng tôn giả biến thành kim sắc cự nhân đột nhiên nổ tung, huyết nhục vẩy ra, uyển như pháo hoa nở rộ, lộng lẫy dị thường. Chỉ bất quá cái này lộng lẫy bên trong, xen lẫn vô hạn huyết tinh. Một đạo hơn một xích cao kim sắc nguyên anh, từ bắn nổ thân thể bên trong bắn ra, chính là kim bằng tôn giả lúc đầu bộ dáng, hai tay dâng một đầu đồng dạng là dài hơn thước kim sắc lông vũ, hung tợn trừng tiêu phàm một chút, thân thể nhoáng một cái, liền hướng bên trái đằng trước quấn gì mà đi bất quá thời khắc này Nguyên Anh, khí tức so sánh với lúc trước kim bằng tôn giả linh thân yếu nhược quá nhiều, cũng chính là bình thường mộ linh kỳ tu sĩ Nguyên Anh tiêu chuẩn. Cưỡng ép đoạt xá, lại tại cưỡng ép kích phát thân thể toàn lực, tất cả đây hết thảy, đều cần tiêu hao quá nhiều thần hồn chi lực, tại mậu thổ thần lôi toàn lực oanh kích phía dưới, Nguyên Anh rất là suy yếu. Không thể bình thường hơn được, be be, một tiếng gieo hò, thanh âm bên trong mang theo vô so vui vẻ hưng phấn chi ý. Oán linh bắn ra, hai tay ôm cửu âm bạch cốt điểm, nhanh như điện chấp hướng kim bằng tôn giả Nguyên Anh mau chóng đuổi mà đi. Xúc sinh, Nguyên Anh vừa tức vừa gấp, chửi ầm lên, oán linh be be kêu to, hai tay hướng không trung ném đi, cửu âm bạch cốt điểm đón gió căng phồng lên, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ cốt long, phát ra kinh thiên động địa tiếng long ngâm. Cái đuôi bãi xuống, liền đuổi kịp đang chuẩn bị thi triển lần thứ hai thuấn di chi thuật Nguyên Anh. Đầu đuôi một vòng, liền đem Nguyên Anh chăm chú cuốn lấy. Oán linh hưng phấn kêu to, hóa thành một đoàn lớn gần mẫu mây xám, mau lẹ vô cùng hướng về Nguyên Anh bao phủ xuống. Tiêu đạo hữu dừng tay, tại hạ có lời nói, có một cọc lớn tạo hóa muốn đưa cùng ngươi, mắt thấy không chỗ có thể trốn, Nguyên Anh rốt cuộc thất kinh, không thèm để ý giới cao nhân thân phận tôn quý, vội vã hướng tiêu phàm kêu lên, mang theo hết sức rõ ràng ý cầu khẩn. Lúc này, tự nhiên là tính mệnh quan trọng, ai còn để ý mặt mũi không mặt mũi. Để thận trọng đều gặp quỷ đi thôi, tiêu phàm trong lòng hơi động, Người này chi ngôn, tựa hồ không giống như là giả mạo, hắn từ thượng giới mà đến, hơn nữa là trời sinh thánh linh phân thân, có lẽ thật có thiên đại tạo hóa cũng cũng chưa biết. Đạo hữu chỉ cần tha ta một mạng, ta có thể làm cho đạo hữu lập tức tiến giai ngộ linh kỳ, như thế nào? Thấy tiêu phạm ý có mà thay đổi, Nguyên Anh liền phảng phất bắt lấy cuối cùng một cây cứu mệnh đạo thảo, khàn cả giọng kêu to lên. Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, này nhân nguyên thần chi lực, thắng qua ta cùng quá nhiều, không thể dưỡng hổ di hoạn. Tu chân giới khống chế người khác thủ đoạn mạnh nhất, không ai qua được thần hồn cấm chế, thế nhưng kim bằng tôn giả bản tôn cấp bậc cực cao, nguyên thần chi lực cho dù nhất thời bị hao tổn, cũng tuyệt không phải tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt có thể cấm chế được. Bọn hắn muốn cấm chế một vị thượng giới cao cùng tu sĩ nguyên thần, thật giống như luyện khí kỳ trúc cơ kỳ đệ tử muốn cấm chế bọn hắn nguyên thần đồng dạng, buồn cười đến cực điểm. Cho dù là bọn họ trọng thương không dậy nổi, lấy đệ tử cấp thấp đạo nhi, chỉ cần nguyên thần chi lực hơi vừa khôi phục lập tức liền có thể phản chế đến lúc đó nơi nào còn có đệ tử cấp thấp đường sống lưu lại người này nguyên thần chẳng khác nào là tự chui đầu vào giò tiêu phàm bừng tỉnh chuyện ngu xuẩn như vậy cũng không thể làm đạo hữu không tin a à, ta có ngân dược lôi bằng nội đan a à, kim bằng tôn giả nguyên anh kiệt lực gọi lại đảo mắt liền bị mây sám càn quét mây sám lập tức kịch liệt sôi trào kim bằng tôn giả tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng tiêu phàm không khỏi hãi nhiên trời sinh quỷ linh hơi thở phách thần thông rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn không biết bao nhiêu lần tận mắt chứng kiến qua bất kể là ai nguyên thần chỉ cần bị oán linh bao lấy cơ hồ là trong khoảnh khắc liền bị thôn vệ phải sạch sẽ tuyệt không kháng cự chi lực cái này kim bằng tôn giả nguyên thần bị mây xám bao lấy về sau lại còn có thể cùng oán linh đại chiến cái này hứa lâu dài réo lên không ngừng quả thật cao minh bất quá cái này cũng cuối cùng chỉ là vùng vẫy dẫy chết thôi nguyên thần thân thể một khi bị oán linh bao lấy Mặc kể cỡ nào cao minh, cuối cùng cũng vẫn là một con đường chết, tuyệt đối chạy không thoát bị thôn vệ vận mệnh. Quả nhiên, một lát sau tiếng kêu liền dần dần yếu xuống dưới, rốt cục trở nên lặng yên không một tiếng động, lăn lộn mây sám cũng triệt để bình phục lại. Tiêu phàm lại không lo được đi xem cái này kết quả sau cùng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, sớm đã đến thiên diệu tiên tử bên cạnh. Thiên diệu tiên tử trọn vẹn bay ra mấy chục trượng xa, giữa lưng vào một gốc mê cốc thụ, toàn thân trên dưới mềm nhún, rốt cuộc đề không nổi một chút sức lực, khóe miệng máu tươi không dứt tuôn ra, tuyệt mỹ hay gò má, tái nhợt đến đáng sợ. Chính diện ngăn cản ngộ linh trung kỳ tu sĩ một kích, há lại bình thường. Nếu không phải kim bằng tôn giả coi nàng là thành là tiêu phàm, muốn bắt sống, xuất thủ thời điểm lưu lại mấy phân lực khí, không có dốc hết toàn lực, chỉ sợ lúc này thiên diệu tiên tử đã hương tiêu ngọc vấn Tiêu phàm không nói hai lời, móc ra một viên đỏ tươi đan dược, vội vã đưa tiến vào thiên diệu tiên tử trong miệng anh đào, sau đó giang hai cánh tay, liền đem nàng mềm nhũn thân thể mềm mại ôm thật chặt vào trong ngực, hai tay ngón tay cái nhắm ngay sau lưng tâm du huyệt. Tinh thuần đến cực điểm hạo nhiên chính khí cuồn cuộn không tuyệt đưa vào thiên diệu tiên tử thể nội. Thiên diệu cung cùng vô cực môn quan hệ hết sức đặc thù, cả hai truyền thừa công pháp nhìn như hoàn toàn trái ngược, hào không liên quan, kỳ thực lại có thật nhiều không bàn mà hợp chỗ. Trừ vô cực đệ tử bản môn, thiên diệu cung tu sĩ là có thể nhất từ hạo nhiên chính khí bên trong được lợi. Trong lúc này, thiên diệu tiên tử ngay cả mình luyện hóa đan dược khí lực đều không có, chỉ có hạo nhiên chính khí mới có thể bảo trụ nàng tâm mạch không dứt. Thân ảnh lóe lên, Âu Dương Minh Nguyệt cũng tới đến hai người bên cạnh, song Mi có chút nhíu lên, lại chỉ là nhìn xem, vẫn chưa xuất thủ tương trợ. Nói đến trị bệnh cứu người, có tiêu y thánh tại. Tự nhiên là không tới phiên người khác nhúng tay. Một lát sau, mây sám lóe lên, oán linh cũng tới đến tiêu phàm bên người, sớm đã hóa thân thành tiểu niết bộ dáng, mặt mũi tràn đầy vừa lòng thỏa ý. Nhìn kỹ phía dưới, tiểu niếp miệng mũi tựa hồ so sánh với lúc trước muốn rõ ràng hơn mấy phân, cũng thoảng qua đi một tia ngây ngô chi khí, phản phất lớn lên một tuổi nửa tuổi. Cái này kim bằng tôn giả nguyên thần quả nhiên là đại bổ thánh phẩm. Một thôn vệ xuống dưới, oán linh biến hóa liền rõ ràng như vậy. Hắc lân cũng nhích lại gần, một tia màu trắng sương mù, tại tiêu phàm đỉnh đầu ngưng tập hợp một chỗ, dần dần hóa thành một đoàn mờ mịt sương mù, thật lâu bao phủ trên đó, kéo dài không tiêu tan trọn vẹn hai canh giờ trôi qua, thiên diệu tiên tử trên mặt mới thoáng khôi phục một tiêu huyết sắc, mí mắt càng ngày càng là nặng nề, rốt cục ngăn cản không nổi khốn đốn, nhắm mắt ngủ thật say, hô hấp cũng là coi như đều đặn. Tiêu phàm thở phào một hơi, năm ngón tay liên đạn, đem thiên diệu tiên tử toàn thân trên dưới đại huyệt đều che lại, để nàng ngủ được càng trầm tĩnh chút. Thế nào, tiên tử tỉ tỉ không có sao chứ? Hắc lân trừng mắt tròn căng mắt to, lo âu hỏi. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nàng toàn thân kinh mạch đều đoạn mỗi một cây xương cốt đều bị vỡ nát ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này nặng nề ngoại thương chỉ cần nguyên thần không thương tổn sinh cơ không dứt kia liền không sao âu dương minh nguyệt bình tĩnh nói nhìn không ra nàng ở sâu trong nội tâm đến cùng là loại nào tưởng niệm bất quá nhìn qua tựa hồ cũng không có ăn dấm chi ý tiêu phàm nhíu mày nói lời tuy như thế nhưng ngoại thương nặng nề đến trình độ như vậy không có khả năng không thương tổn đến nguyên thần muốn khỏi hẳn trong thời gian ngắn là rất khó làm được, tổng phải từ từ điều dưỡng mới được Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, không tiếp tục nói. Nàng ý tứ kỳ thật rất rõ ràng, chỉ cần không có tại chỗ khí tuyệt, có Tiêu Phàm tại, vậy liền khẳng định không chết được. Về phần chậm rãi điều dưỡng, tất nhiên là đề bên trong phải có chi ý. Hắc Lân lại nhẹ nhàng thở ra, kinh ngạc hỏi: "Tiên tử tỷ tỷ tại sao lại ở chỗ này?" Tiêu Phàm nhẹ nói: "Nàng một mực đều ở nơi này làm sao có thể? Nếu như tiên tử tỷ tỷ một mực đều ở nơi này, người kia như thế nào hoàn toàn không biết gì. Hắc lân có chút không hiểu, ngẹo đầu hỏi. Tiêu phàm cười cười, nói, kia người đã không biết ở đây phong ấn bao nhiêu 10.000 năm, nếu như không phải kim bằng lão tổ đến đến nơi đây, lấy kim bằng tộc bí pháp đem hắn tỉnh lại, cũng không biết còn phải lại ngủ say bao nhiêu 10.000 năm. Thanh nhu bị không gian phong bạo quyển đến nơi đây, vẫn đều tại cái này mê cốc trong rừng tu luyện, khó trách ta rất khó cảm ứng được nàng vị trí cụ thể mãi cho đến mở ra không gian bình chướng mới có thể rõ ràng cảm ứng được. Hắc Lân liên tục gật đầu, nói, cũng may mà là tiên tử tỷ tỷ, nếu là đổi một người, thật đúng là không gạt được người kia như thế lời nói thật. Kim bằng tôn giả nguyên thần chi lực ở xa bọn hắn phía trên, những người khác muốn giả trang tiêu phàm, lừa qua hắn đi, trên cơ bản hào không khả năng. Thiên diệu cung ẩn nấp chi thuật, thiên hạ vô song, tăng thêm thiên diệu tiên tử cùng tiêu phàm hợp thể song tu, thể nội sớm đã có tiêu phàm khí tức, lúc này mới có thể giả trang tiêu phàm, lấn đến kim bằng tôn giả phụ cận, đem hắn giấu quá khứ. Không phải hôm nay kết quả của trận chiến này đến cùng như thế nào, coi là thật khó mà nói đâu. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn hắn một cái, nói, người hay là tranh thủ thời gian tán công pháp rồi nói sau tiêu phàm cho tới nay đều còn tại cùng xương chim hợp thể, cảnh giới cũng vẫn luôn dừng lại tại ngộ linh kỳ, thời gian kéo phải càng dài, đối với hắn tổn hại lại càng nặng. Nói xong câu đó, Âu Dương Minh Nguyệt ngay tại một bên khoanh chân ngồi xuống, nuốt vào một viên thuốc, đả tọa điều tức. Trận này ác chiến, mỗi người đều thụ thương không nhẹ. Thiên diệu tiên tử khỏi hẳn tốc độ, xa so trong dữ liệu thực sự nhanh hơn nhiều. Tiêu phàm cho nàng ăn, tất cả đều là cực phẩm đan dược, trong đó chủ yếu nguyên liệu, chính là lấy từ thánh linh nguyên địa thánh thụ linh dịch, ẩn chứa hải lượng sinh mệnh tinh hoa cùng thiên địa linh lực, cùng thiên diệu tiên tử tại Long Thần Đảo lấy được linh dịch, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có tốt như vậy nguyên vật liệu, tiêu y thánh nếu không lấy một chút đến luyện đan, quả thực chính là không có thiên lý. Còn nữa, thiên diệu tiên tử bản thân tu vi phóng đại, cũng là nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì cùng tiêu phàm hợp thể, tự tổn bản mệnh chân nguyên cưỡng ép cho tiêu phàm tiến dai, thiên diệu tiên tử chân nguyên hao tổn nghiêm trọng, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, thẳng đến phục dụng tòng long thần đảo lấy được linh dịch về sau, mới rốt cục phục hồi nguyên như cũ, ở chỗ này mấy chục năm tu luyện, sớm đã đạt đến tại nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại thành, chỉ kém một bước cuối cùng, liền đem đột phá giảng buộc, bước tiến vào ngộ linh kỳ. Về phần phải chăng có thể thuận lợi tiến dai, vậy phải xem cơ duyên vận khí. Cái này lại là không cưỡng cầu được, như thế thương thế nghiêm trọng, sau ba tháng, cũng rốt cục khỏi hẳn. Một ngày này, thiên diệu tiên tử khải quan mà ra, bốn người sóng vai đứng chung một chỗ, ngưỡng vọng kia cao tới trăm trượng kim sắc pho tượng. Có lẽ bởi vì kim bằng tôn giả nguyên thần vẫn lạc, cái này kim sắc pho tượng như hồ đã không có trước lúc trước cái loại này linh khí, trở nên ngốc trệ rất nhiều, cho người cảm giác cũng không còn ngày xưa như thế linh động. Linh khí đã mất, lúc trước kim bằng tôn giả tuyển nơi đây đến phong ấn mình nguyên thần, ánh mắt ngược lại là rất không tệ. Tiêu phàm đánh giá pho tượng, nhẹ gật đầu, nói. Nơi đây có hải lượng hồn hương mộc, ở chỗ này phong ấn nguyên thần, không có gì thích hợp bằng. Không có hồn hương mộc tưới nhuần, cho dù ai nguyên thần cũng không có khả năng phong ấn hơn mấy vạn năm, đã sớm hồn lực hao hết, không thể không vào luân hồi chuyển thế. Người này nói hắn có ngân dực lôi bằng nội đan, tựa hồ không giả, nếu không hắn thần thông quảng đại nữa, cũng không thể cam đoan người nhất định có thể tiến giai ngộ linh kỳ Âu Dương Minh Nguyệt đối kim bằng tôn giả đã nói đặc biệt để ý. Trên thực tế, trong ba người, thương thế của nàng nhẹ nhất, cũng là sớm nhất khỏi hẳn. Sớm tại hơn một tháng trước, Âu Dương Minh Nguyệt liền đã khải quan mà ra, những ngày này, vẫn luôn tại tinh tế điều tra pho tượng bí mật. Muốn đi trước kim bằng tôn giả phong ấn nguyên thần chi địa, pho tượng kia chính là mấu chốt, điểm này là xác định không thể nghi ngờ. Bất quá Âu Dương Minh Nguyệt cũng không có vội vã động thủ. Kim sĩ đại bằng tinh thông không gian chi đạo, nhưng xé rách hư không. Kim bằng tôn giả nguyên thần phong ấn chi địa, tất nhất định có cực kỳ tinh diệu phòng hộ không gian pháp trận. Một nước vô ý, chẳng những phá giải không được pháp trận. Chỉ sợ ngược lại sẽ hỏng đại sự. Âu Dương Minh Nguyệt ngược lại cũng không trông cậy vào tải phong ấn chi địa lại được cái gì chỗ tốt. Nàng đã tiến giai ngộ linh kỳ, tiêu phàm lại sắp tới bảo lôi quang tháp đưa cho nàng phòng thân, dù coi như đại trưởng lão lại tâm cao khí ngạo, từ lâu vừa lòng thỏa ý. Nàng quan tâm là tiêu phàm tiến dai, thẳng nếu thật có thể ở chỗ này tìm tới ngân rực lôi bằng nội đan. Kia thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, tiêu phàm thể nội vốn là có nửa viên lôi bằng nội đan, Âu Dương Minh Nguyệt cùng thiên diệu tiên tử đều là biết đến. Tiêu phàm đủ loại phi phàm chỗ, cơ hồ đều cùng cái này nửa viên thánh linh nội đan có quan hệ, nếu có thể được đến một viên hoàn chỉnh thánh linh nội đan, chỗ tốt chi lớn. Tự nhiên khó mà đánh giá, có lẽ thật sự có hy vọng lập tức đặt chân ngộ linh kỳ. Chỉ là, kim bằng tôn giả rõ ràng là kim sĩ sí đại bằng hóa thân. Làm sao lại có ngân dược lôi bằng nội đan, lại là làm người khó mà tác giải. Chẳng lẽ kim bằng lão tổ sư đồ, không phải muốn tới nơi đây tìm kiếm kim sĩ sí đại bằng nội đan A. Có lẽ tiến vào phong ấn chi địa, liền có thể tìm tới đáp án đi. Tổng muốn vào xem một chút mới biết được. Tiêu phàm nói, dưới chân độn quang cùng một chỗ, chậm rãi thăng lên trên trời, bắt đầu vây quanh lôi chấn tử kim sắc pho tượng xoay quanh tử. Pho tượng bên trên phù văn, hắn tự nhiên hiểu được. Nhưng thiên kia phù văn chủ yếu nói liền là như thế nào tỉnh lại trong ngủ mê tiên tổ anh Linh, nhưng lại chưa nói tới như thế nào tiến vào phong ấn chi địa. Cái kia vốn là là kim bằng tôn giả bí mật, những người khác cần gì phải muốn đi vào hắn phong ấn chi địa. Sau gần nửa canh giờ, tiêu phàm khẽ gật đầu một cái, đè lại độn quang, như có lẽ đã có đoạt được. Như thế nào? Âu Dương Minh Nguyệt hỏi, là có một cái không gian pháp trận, mà pho tượng kia bản thân chính là không gian pháp trận trận nhãn. Muốn muốn phá giải pháp trận, trước hết đem pho tượng rời đi tiêu phàm nhìn chầm chầm kia to lớn kim sắc pho tượng, nhẹ nói, xong mi có chút nhíu lên. Chỉ đơn giản như vậy, Thiên Diệu Tiên Tử hơi 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 kinh ngạc, lần này lại đến phiên Tiêu Phàm giật mình, nói, đơn giản, chẳng lẽ không phải a? À? Pho tượng kia mặc dù cực đại, chặn đánh nát nó, cũng bất quá là một cái nhấc tay ba người bọn họ tăng thêm hắc lân, vô luận ai xuất thủ, đều có thể đem cái này điêu khắc nhất cử đánh nát. Tiêu phàm không khỏi cười khổ một tiếng, nói, nếu thật là đơn giản như vậy liền tốt, pho tượng kia chỉ có thể chỉnh thể rơi, không thể đánh nát. Pho tượng bản thân liền là trận nhãn, một khi pho tượng vỡ vụn, trận nhãn lập hủy, toàn bộ không gian pháp trận lập tức khởi động, liền không biết đem phong ấn chi địa chuyển rời đến nơi nào đi thiên diệu tiên tử song nghi cũng nhau như thế rất khéo léo thiết kế hoàn chỉnh rời pho tượng này chỉ sợ không dễ dàng đâu âu dương minh nguyệt nhìn từ trên xuống dưới pho tượng song nghi cũng vặn thành chữ xuyên pho tượng này cao tới trăm trượng toàn thân từ đá kim cương điêu khắc mà thành mà đá kim cương nặng nề chính là có tiếng khổng lồ như vậy một cái pho tượng sợ không được có mấy triệu cân chi trọng dù coi như là mạnh nhất luyện thể đại sư hoặc là lấy lực lớn chứ danh yêu thú cũng tuyệt đối không lay động được mảy may mặc dù tiêu phàm đã sớm đem cự linh tộc thiên phú thần thông tu luyện tới cực hạn lại thêm vô cực long tượng công tăng thêm đối mặt dạng này pho tượng to lớn cũng chỉ có thể ngưỡng mộ núi cao lắc đầu không thôi hắc lân bĩu môi nói chúng ta tìm thêm mấy cái đại lực sĩ tới mọi người cùng nhau động thủ tiêu phàm cười lắc đầu vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng nói thật cũng không tất yếu như thế ngang ngược còn có thể thử một chút biện pháp khác biện pháp gì hắc lân lập tức hưng phấn lên kêu lên không gian chi lực tiêu phàm nói, đã hắn ở đây thiết kế một cái không gian pháp trận, muốn phá giải, cũng muốn tại không gian chi lực bên trên nghĩ biện pháp pho tượng này lại nặng nề, cùng không gian chi lực tương đối mà nói, nhưng lại không tính là gì. Như thế cái biện pháp tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi hắc lân liền nhảy cẫng Tốt, tiêu phàm khoát tay, càn khôn đỉnh bay múa mà ra, trực tiếp bay về phía cực cao trên trời cao, tiêu phàm theo sát phía sau. Ở nơi đó, chính là không gian bình chướng mái vòng chỗ, là kim bằng tôn giả lúc trước dốc hết sức lực kiến tạo, coi là thật thần thông quảng đại. Tiêu phàm tự hỏi, dù coi như có càn khôn đỉnh nơi tay, hắn cũng vẫn là kiến tạo không ra dạng này không gian thật lớn bình chướng, mà lại xây thành về sau, mấy chục ngàn năm không sụp đổ, thực tế là không tầm thường. Có thể bị kim xí đại bằng phái hạ giới đến, đem đông sơn tái khởi hy vọng đều ký thác ở trên người hắn, luôn luôn có nguyên nhân. Bất quá tiêu phàm cố nhiên kiến tạo không ra dạng này không gian thật lớn bình chướng, chỉ là mượn lực, cũng là không khó làm được. Cấu trúc bình phong này không gian chi lực, cùng pháp trận ẩn chứa không gian chi lực, hệ ra đồng nguyên, mượn dùng hiệu quả khẳng định rất không tệ. Trong nháy mắt, tiêu phàm liền đến không chung, chạm đến không gian bình chướng biên giới. Cái gọi là đụng vào, tự nhiên chỉ là một cái tỷ dụ, trên thực tế, không gian chi lực bình tĩnh thời điểm, cơ hồ là hoàn toàn không cảm giác được. Chỉ có tại cuồng bạo lúc, mới có thể để người cảm ứng được, đồng thời cảm giác sâu sắc e ngại. Đương nhiên, tiêu phàm dạng này tinh thông không gian chi đạo cao thủ là một ngoại lệ. Ba tên nữ tử đều không có tới gần, ngược lại tránh ra thật xa đi, ngoan ngoãn đứng tại tiêu phàm cho các nàng chỉ định an toàn phạm vi bên ngoài. Trên trời cao, tiêu phàm bạch bào phiêu dương, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải từng đạo pháp quyết đánh vào càn khôn đỉnh bên trong, bảo đỉnh xoay tròn tốc độ dần dần tăng tốc, quang hoa dần hiển, từng cái chữ màu đỏ hỗn độn đồ án bay múa mà ra, dần dần tại không trung bố thành một cái trận thế. Tật, tiêu phàm bỗng nhiên một trường đánh ra, trùng điệp đánh vào càn khôn đỉnh bên trên. Bảo đỉnh nhẹ nhàng chấn động, một vòng trừ ánh sáng màu đỏ càn quét mà ra, hướng tiến vào không trung pháp trong trận, toàn bộ pháp trận lập tức vận chuyển lại, ong ong âm thanh càng ngày càng là vang dội, hào quang màu nhũ bạch từ pháp trong trận lộ ra, hình thành một cái cự hình không gian vòng xoáy, hướng về cao tới hơn trăm trượng kim sắc điêu khắc, chậm rãi ép xuống. Tam nữ đứng xa xa, mắt thấy không gian vòng xoáy bao phủ đến pho tượng đầu, một chút xíu đem pho tượng đầu thôn vệ rơi, sau đó là cổ, lại sau đó là hai vai. Âu Dương Minh Nguyệt cùng thiên diệu tiên tử sắc mặt bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem. Hai nàng vốn cũng không phải là gào to tính tình, chỉ có Hắc Lân thấy hương cao thải liệt, tiểu trên mặt hiện lên hai đóa diễm lệ ửng đỏ, lộ ra cực kỳ hồn nhiên đáng yêu. Trọn vẹn hơn một canh giờ quá khứ, không gian vòng xoáy rốt cuộc bao phủ đến kim sắc pho tượng lòng bàn chân, cả tòa pho tượng đều ẩn vào đến vòng xoáy bên trong, không thấy bóng dáng nhưng tất cả mọi người vẫn là có thể cảm ứng được, pho tượng vẫn như cũ đứng sừng sững ở nguyên địa, cũng không có di động. Bạch sắc quang mang, không ngừng vây quanh pho tượng xoay tròn, ong ong thanh âm, càng thêm vang dội, ẩn ẩn ngay cả lại với nhau, thành vì một cái ông trường âm. Lên, tiêu phàm rốt cục một tiếng gào to, nhấc tay đi lên một chiêu. Âm âm thanh âm vang lên, tam nữ chỉ cảm thấy đại địa tại chấn động kịch liệt, rõ ràng cảm giác được, cả tòa pho tượng đang bị một chút xíu nhổ, Hắc Lân không khỏi trừng lớn tròn căng hai mắt, không gian chi lực cường đại, nàng lúc này xem như hảo hảo lĩnh giáo qua. Không gian vòng xoáy tốc độ di động cực kỳ chậm chạp, lại một khắc đều chưa từng dừng lại qua. Mắt kiến không ở giữa vòng xoáy một tấc một tấc hướng bên cạnh rời đi, một khối vuông vức như gương phiến đá, dần dần hiển hiện ra. Kia là kim sắc điêu khắc nền móng, nền móng bên trên cũng khắc rõ lít nha lít nhít thượng cổ phù văn, theo pho tượng một chút xíu rời đi, những này thượng cổ phù văn lập tức bị kích hoạt, không ngừng lấp lánh, phóng xạ ra lóa mắt quang trạch. Thân ở không trung tiêu phàm, trên trán trong bất chi bất giác chảy ra mồ hôi mịn, theo hắn thẳng mũi, từng giọt trượt xuống. Đủ thấy hắn giờ phút này cũng đã dốc hết toàn lực. Cũng không biết bao nhiêu thời điểm quá khứ, oanh một tiếng vang thật lớn, không gian vòng xoáy bỗng nhiên tiêu tán, to lớn kim sắc điêu khắc một lần nữa hiển hiện ra, cũng đã chuyển qua mấy trượng bên ngoài. pho tượng to lớn nền móng, hoàn toàn hiền lộ ra, thượng cổ phù văn điên cuồng lấp lánh không ngừng. Phong ấn chi địa cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng như thế chật trội, càng không như trong tưởng tượng thần bí như vậy. Mà là một cái nhìn qua rất phổ thông mật thất, diện tích không lớn cũng không nhỏ, tựa hồ hết thảy đều chung quy chung củ. Duy nhất cùng bình thường mật thất khác biệt chính là, chỗ này mật thất không có cửa, cũng không có cửa sổ. Không có cửa sổ có thể lý giải, không có cửa liền rất quái dị. Nhưng cân nhắc ở đây nguyên bản là linh thân phong ấn chỗ, ngược lại là có thể tiếp nhận. Linh thân vốn là có thể biến hóa như ý tiêu phàm bọn hắn là trực tiếp thông qua không gian chi lực truyền đưa vào tại không cách nào xác định hậu quả tình huống dưới tiêu phàm tuyệt sẽ không tùy tiện lấy bạo lực đem mật thất đánh vỡ cũng may hắn tinh thông không gian chi đạo không phải thật đúng là chỉ có thể nguyên thần xuất khiếu nơi này làm sao an tĩnh như vậy một tiến vào mật thất hắc lân liền kinh ngạc nói chừng mắt tròn căng mắt to bốn phía tìm kiếm nếu là mật thất yên tĩnh cơ hồ là tất nhiên nhưng mà chẳng những là hắc lân tiêu phàm âu dương minh nguyệt cùng thiên diệu tiên tử đều có cảm giác giống nhau đây không phải là phổ thông trên ý nghĩa yên tĩnh mà là một loại sâu tận xương tủy yên tĩnh cơ hồ có thể nghe tới huyết dịch của mình tại trong mạch máu chảy xuôi thanh âm ngô ta muốn ngủ lập tức hắc lân liền tự lẩm bẩm dĩ vãng nàng muốn ngủ liền thân thể nhoáng một cái hóa thành một đầu tiểu hắc miêu chui tiến vào linh thú điểm bên trong nằm ngáy o o lần này lại trực tiếp dính tiến vào tiêu phàm trong ngực đầy đặn thân thể mềm mại cuộn thành một đoàn như vậy sai xưa nhập mộng. Vậy mà vẫn như cũ là hình người, tiêu phàm, tình hình không đúng. Âu Dương Minh Nguyệt thấp giọng nói, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Tiêu phàm tự nhiên cũng ý thức được tình hình không đúng, sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng. Lập tức mừng rỡ, đem kia cỗ từ xương chỗ sâu đánh tới buồn ngủ trong chớp nhoáng liền đuổi đi. Lập tức cổ tay khẽ đảo, một đóa màu đỏ tím mê cốc thụ trái cây nổi lên. Tinh viêm chi lực khắp nơi, mê cốc quả hóa thành cho tàn, một cỗ mãnh liệt khí tức nháy mắt trải rộng cả gian mật thất mỗi người tinh thần cũng vì đó phấn chấn buồn ngủ quét sạch sành xanh ngô đã dính tại tiêu phàm trong ngực tiến vào ngọt ngào mộng đẹp hắc lân bỗng nhiên lại mở mắt ra đưa tay che miệng nhỏ của mình đánh cái uể oải tiểu ngáp bộ dáng muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu ta làm sao liền ngủ mất rồi nơi này thật cổ quái nha hắc lân lông mày có chút nhào lên có chút không hiểu nói âu dương minh nguyệt lạnh nhạt nói cũng không có gì cổ quái, cả gian mật thất đều là dùng hồn hương mộc xây thành, mà lại dùng đều là vạn năm trở lên hồn hương mộc, trải qua đặc biệt luyện chế kim bằng tôn giả dùng cái này phong ấn thần hồn của mình. Một phong ấn chính là hơn mấy vạn năm, không có có một ít thủ đoạn đặc thù, khẳng định không được. a à, Hắc Lân giật nảy cả mình, kia phải dùng bao nhiêu hồn hương mộc a à? Hồn hương mộc sinh trưởng chi nạn, cho dù ai cũng biết, 10.000 năm thụ linh. Cũng bất quá có thể mọc hai ba xích mà thôi. Căn này mật thất nói lớn không lớn, nói tiểu không nhỏ, đều dùng 10.000 năm hồn hương mộc xây thành, kia không được dùng đến hơn 10.000 mai thậm chí mấy chục ngàn mai nhiều a. À. Thiên diệu tiên tử ngắt lời nói, bởi vì nơi này là mê hồn đảo, những năm này, ta cũng thu thập không ít 10.000 năm hồn hương mộc toàn bộ mê hồn đảo. Khắp nơi đều là mê cốc thụ cùng hồn hương mộc, tại nơi khác căn bản cũng không khả năng hoàn thành sự tình, ở đây liền thành khả năng. Thiên diệu tiên tử có thể thuận lợi khỏi hẳn đồng thời tu vi phóng đại, trừ tại Long Thần Đảo lấy được những cái kia linh dịch bên ngoài. Mê hồn đảo an hồn định phách kỳ hiệu, cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong. Ở đây tu luyện, tâm cảnh yên tĩnh bình thản, vô tạp niệm, hiệu quả tự nhiên tốt, làm ít công to. Nói như vậy, vẻn vẹn căn này mật thất, chính là kiện không tầm thường bảo vật. Hắc lân bỗng nhiên lại hưng phấn lên, lộ ra tiểu mê tiền bộ dáng. Đúng rồi tiêu phàm cười gật đầu, thân là y thánh, tiêu chân nhân đã sớm nghĩ đến căn này mật thất rất nhiều diệu dụng không hề nghi ngờ tiêu y thánh không có ý định để căn này mật thất tiếp tục lưu lại nơi đây đây là vật vô chủ không cần nộp lên quốc gia mình giữ lại là được căn này mật thất bên trong rỗng tuếch thậm chí ngay cả một cái đả tọa dùng bồ đoàn đều không có nếu là an hồn chỗ tự nhiên không dùng đến những vật khác bất quá cái này khó không được tiêu phàm hắn sớm đã ở đây cảm ứng được không gian chi lực tồn tại rất nhanh liền dùng càn khôn đỉnh phá giải không gian cấm chế bốn người tiến vào khác trong một gian mật thất Tại căn này trong mật thất, lại còn dùng không gian thuật tạo dựng ra một gian bí ẩn mật thất ra, cũng coi là đường nét độc đáo. Căn này trong mật thất mật thất, rõ ràng cùng bên ngoài gian kia không giống, bốn người mới vừa vào cửa, lập tức liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt bá đạo khí tức, áp lực cực lớn, chạm mặt tới. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ hư một tiếng, ống tay áo lắc một cái, đem kia cỗ áp lực ngăn tại trước mọi người. Mọi người ánh mắt, đồng loạt phía bên trái vừa nhìn đi, kia cỗ khó tả bá khí, chính là từ bên kia mà tới. Một cái đen nhánh trên giá gỗ, trưng bày một chương kim sắc cửa cung. Tấm kia kim cung kiểu dáng cổ phác, mặt ngoài điêu khắc rất nhiều phù văn cổ xưa, dù nhưng đã lần nữa gác lại hơn mấy vạn năm, nhưng như cụ lóng lành ánh sáng vàng kim lộng lẫy, cổ phác thần bí lại bá khí khiếp người. Thiên bằng chi cung, tiêu phàm thấp giọng nói, trong mắt thần thái sáng láng, gắt gao tiếp cận tấm kia kim sắc cửa cung. Kim khom lưng bên trên phù văn, cho thấy cây cung này danh tự. Lại gọi Trấn Thiên Cung, bất quá cây cung này tựa như là hàng nhái tiêu phàm nhẹ giọng hướng tam nữ giải thích nói lại giống là lẩm bẩm đối loại này phù văn cổ xưa chỉ có hắn hiểu được nhiều nhất âu dương minh nguyệt nhẹ gật đầu nói hẳn là hàng nhái kia kim bằng tôn giả cũng tự xưng là thiên bằng đại nhân hóa thân cùng bản tôn hay là có khác nhau rất lớn tại nam châu đại lục cũng không ít tu sĩ cấp cao luyện chế thân ngoại hóa thân bất quá dưới cùng giao diện nguyên anh tu sĩ luyện chế thân ngoại hóa thân cùng trời sinh thánh linh kim xí sí đại bằng luyện chế thân ngoại hóa thân, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thiên bằng chi cung, nghe xong cũng không phải là phàm phẩm. Chỉ sợ chỉ có chân chính trời giống chim thánh linh mới có tư cách sử dụng, chỉ là một cỗ hóa thân, tự nhiên không có khả năng sử dụng chính phẩm. Mặc dù như thế, cỗ này chấn thiên cung cũng đã rất đáng gờm. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ dơ lên tố thủ, hướng na kim cung một chiêu, tựa hồ như muốn thu tới, xem rõ ngọn ngành, kia kim cung lại vững vàng đợi tại trên giá gỗ, không nhúc nhích tí nào. Âu Dương Minh Nguyệt song nghi nhẹ nhàng dơ lên, chậm rãi đi qua, đưa tay đem kia kim cung lấy lên, tay trái cầm cung, tay phải nhận dây cung, song bàng hơi vừa gọi kinh, kia kim cung vẫn như cũ hoàn toàn không có phản ứng. Tiêu Phàm bọn người không khỏi hãi nhiên, Âu Dương Minh Nguyệt đã là mộ linh kỳ tu sĩ, dưới cùng giao diện tối cao đẳng cấp đại năng giả, vậy mà kéo không nhúc nhích một cây cung. Đại trưởng lão gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, hít một hơi thật sâu, toàn thân chân nguyên pháp lực mãnh liệt mà ra lực sâu hai tay, lần nữa hướng hai bên một phân, đột nhiên, chấn thiên cung hào quang tỏa sáng, thượng cổ phù văn gấp gáp lấp lánh không thôi. Âu Dương Minh Nguyệt bỗng nhiên một tiếng duyên dáng gọi to, thân thể như bị sét đánh, bỗng nhiên lui về phía sau, hai tay liên tục không ngừng buông ra đến, kim cung bỗng nhiên bay trên không trung, một cỗ nghiêm nghị bá khí, hướng Âu Dương Minh Nguyệt càn quét mà đi, phảng phất đột nhiên bị chọc giận. Cẩn thận, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, không hề nghĩ ngợi, dưới chân độn quang cùng một chỗ, thân thể như mũi tên, hướng kim cung đánh tới, che lấp tại Âu Dương Minh Nguyệt trước đó. Kỳ thật Âu Dương Minh Nguyệt cảnh giới ở trên hắn, tu vi xa so hắn tinh thâm, phòng hộ năng lực cũng xa mạnh hơn hắn, ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt đều ngăn cản không nổi, tiêu phàm như thế xông đi lên thực tế là có chút lỗ mãng. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, lần này biến khởi khoảng khắc, tiêu phàm nơi nào có thời gian tới suy nghĩ, hết thảy đều là xuất từ bản năng. Một thấy nữ nhân của mình gặp nguy hiểm, đều không dùng qua đầu óc, lập tức liền xông đi lên. Nhắc tới cũng kỳ, chấn thiên cung kia nghiêm nghị bá khí, đối tiêu phàm cũng không có có tác dụng gì, ngược lại như thanh phong Phật thể, có chút dễ chịu. Tiêu phàm không kịp nghĩ kỹ, khẽ vươn tay, liền đem chấn thiên cung nắm ở trong tay, kim trên cung cấp tốc lấp lánh phù văn lập tức chậm rãi an yên tĩnh, trói mắt kim quang cũng chậm rãi chìm xuống. Tiêu phàm, người có lồi bằng nội đan, người thử một chút cây cung này Âu Dương Minh Nguyệt nháy mắt đứng vững thân thể, thấp giọng kêu lên. Mặc dù vừa rồi nàng bị chấn thiên cung trực tiếp bắn ra, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Cảm giác được, có lẽ cần trời giống chim thánh linh huyết mạch hậu duệ mới có thể gây nên chương này kim cung cộng minh. Tốt, ta thử một chút, kỳ thật một chảo ở chấn thiên cung, tiêu phàm cũng đã cảm ứng được, huyết mạch của hắn cùng chương này kim cung ở giữa, tựa hồ là có phần có chỗ giống nhau. Đã cây cung này là tại kim bằng tôn giả trong mật thất phát hiện, trên lý luận, chính phẩm thiên bằng chi cung hẳn là lấy kim xí đại bằng vật liệu luyện chế mà thành cùng ngân dược lôi bằng hay là có bản chất khác biệt. Bất quá hàng nhái lời nói, nhưng lại coi là chuyện khác. Có lẽ trường này phỏng chế chấn thiên cung, dùng chính là cái khác trời chim vật liệu. Ngân dược lôi bằng cũng là trời sinh thánh linh, mà lại xếp hạng cùng kim sĩ đại bằng gần, cái khác trời chim vật liệu, liền sẽ không tạo thành quá lớn chướng ngại. Nhưng mà, tiêu phàm rất nhanh liền hiểu được, cảm giác cùng thực tế, chính là hai việc khác nhau, khác nhau còn là rất lớn. Hắn tay trái cầm cung, tay phải nhận dây cung, song bằng tỉ thí, liền hướng hai bên một phân, kia Chấn Thiên cung chỉ thoảng qua bỗng nhúc nhích, liền hồi đáp nguyên trạng, không có chút rung động nào. Tiêu Phàm xong mi nhíu chặt, suy nghĩ một chút, lần nữa hai tay cầm cung, lực sâu hai tay, toàn thân chân nguyên pháp lực, liên tục không ngừng hướng Kim cung bên trong rót vào, Chấn Thiên cung quang mang lấp lánh, cổ pháp phù văn lần nữa gấp gáp bay múa, cánh cung một chút xíu uốn lượn, dây cung một chút xíu mở ra. Trong khoảnh khắc, Tiêu Phàm toàn thân pháp lực tám chín phần 10 đều rót vào kim cung bên trong. Cây cung này một cái chớp mắt, liền đem hắn hút khô. Không nên miến cưỡng, thiên diệu tiên tử nhíu mày kêu lên, được ăn cả ngã về không, làm như vậy rất nguy hiểm, chân nguyên tiêu hao quá mức, rất dễ dàng làm bị thương kinh mạch tạng phủ. Tiêu phàm trên ngón tay tạo hóa giới quang mang lóe lên, một cổ mãnh liệt pháp lực nháy mắt vì hắn che kín đan điền khí hải tiêu hao, kinh mạch tạng phủ bên trong, nặng lại trở nên chân nguyên tràn đầy. Thế nhưng là mặc kẻ tiêu phàm lại thế nào hướng chấn thiên cung bên trong rót vào pháp lực, chương này kim cung cũng chỉ có thể kéo ra đến một nửa, rốt cuộc không động đậy mảy may. Chốc lát, tiêu phàm thở vào một hơi, dần dần đem kim cung phục hồi như cũ, thoảng qua thở dốc một chút, cười khổ nói. Nhìn tới vẫn là công lực quá nhỏ bé, kim bằng tôn giả nhục thân chưa hủy trước đó, cấp bậc không biết so tiêu phàm cao bao nhiêu cái tầng cấp. Loại kia tu sĩ cấp cao pháp bảo sử dụng, lại nơi nào là hắn chỉ là một tên nguyên anh kỳ tu sĩ có thể tùy tiện nếm thử. Chân chính để tiêu phàm buồn bực là, hắn kéo không ra chấn thiên cung, cũng liền không cách nào đem cây cung này thu tiến vào mình chữ vật vòng tay. Bảo vật cũng là có cá tính, ngươi thu phục nó, nó mới có thể nghe ngươi. Nếu không, ngươi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, Hắc Lân buồn bực nói, chẳng lẽ chúng ta muốn cõng cây cung này đi a? À? Thu không tiến vào chữ vật vòng tay, cũng chỉ có thể giống phàm nhân đồng dạng Đem trường cung cóng ở trên lưng, bốn phía tản bộ. Tại tu chân giới, đây chính là rất mất mặt sự tình, nhất là cấp bậc đến Tiêu Phàm trình độ như vậy, càng là mất mặt. Tiêu Phàm cười cười, nói: "Tổng có thể nghĩ ra biện pháp hiện đặt vào Càn Khôn đỉnh dạng này không gian trí bảo tại, ngay cả cả gian mật thất Tiêu Phàm đều dự định lấy đi, liền lại càng không cần phải nói ngày này bằng chi cung." "A, à, đúng, chúng ta có Càn Khôn đỉnh." Hắc Lân cũng lập tức lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm cười vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng căn này mật thất nhỏ không gian càng nhỏ, trừ bày ra thiên bằng chi cung giá gỗ, cũng chỉ có một chương bạch ngọc bàn, trên bàn, trưng bày vài miếng thẻ tre, một cái kim sắc chữ vật vòng tay, một cái màu trắng hộp ngọc cùng một cái cổ dài bình ngọc. Trừ cái đó ra, lại không có những vật khác, tiêu phàm nâng tay khẽ vẫy, đem kia vài miếng thẻ tre nhiếp đi qua, tiện tay đem thẻ tre phân cho Âu Dương Minh Nguyệt, thiên diệu tiên tử bọn người, mình đem bên trong một mảnh, dán tại trên chán. Rất nhanh, Âu Dương Minh Nguyệt, thiên diệu tiên tử cùng hắc lân liền đem thẻ tre để xuống, hai mặt nhìn nhau, đều khe khẽ lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ thần sắc. Cái này thẻ tre bên trong nội dung, đều là lấy cực kỳ cổ lão bên trên văn tự cổ đại viết mà thành, các nàng căn bản liền nhìn không rõ. Ngược lại là tiêu phàm, một mực đem thẻ tre dán tại trên chán, thần sắc trên mặt biến ảo, tựa hồ ngay tại nghiên cứu thẻ tre bên trong nội dung. Âu Dương Minh Nguyệt cùng thiên diệu tiên tử liếc nhau một cái. Tiêu phàm uyên bác, các nàng ngược lại là biết rõ không lâu sau đó tiêu phàm buông xuống thẻ tre lại đem mảnh thứ hai thẻ tre dán lên cái chán trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ trọn vẹn hơn một canh giờ quá khứ tiêu phàm mới đưa bốn mảnh thẻ tre duyệt xem hết tất có lẽ bởi vì bốn mảnh thẻ tre bên trong bao hàm lượng tin tức quá lớn hắn chầm chậm thả hạ tối hậu một mảnh thẻ tre về sau lại nhắm mắt lại cẩn thận đem thẻ tre bên trong nội dung chủ yếu trở về chỗ một lần vuốt một chút trình tự mới chậm rãi mở mắt ra khóe miệng hơi nhếch lên tựa hồ có phần có sở hoạch viết đều là cái gì? Hắc Lân đã không kịp chờ đợi, là liên quan tới huyền linh thượng giới một chút nội dung. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói như thế, cái này vài miếng thẻ che bên trong nội dung, đa số đều là kim bằng tôn giả mình ghi chép lại. Xác nhận kim bằng tôn giả thân Phật, đúng là kim sĩ đại bằng điều hóa thân. Bất quá kim sĩ đại bằng hóa thân không chỉ một, từ kim bằng tôn giả miêu tả đến xem, hắn chỉ là nó bên trong một cái rất phổ thông hóa thân, tu vi cảnh giới tại tiêu phàm cùng trong mắt người cố nhiên vô cùng ghê gớm. Cùng cái khác hóa thân tương đối mà nói, nhưng cũng không coi là bao nhiêu xuất sắc. Về phần hắn vì sao lại bị kim sĩ đại bằng chọn chúng, làm Đông Sơn tái khởi hy vọng được phái đến hạ giới đến, thẻ che ghi lại có chút nói không tỉ mỉ. Nghĩ đến cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp, cũng không phải là bởi vì bản thân hắn lợi hại cỡ nào. Lúc ấy tình hình rất nguy cấp, kim sĩ đại bằng tự thân khó đảm bảo, nhất định phải lưu lại cho mình một đầu đường lui mới được tiêu phàm giải thích nói. Hắc lân nhíu mày hỏi, làm sao tự thân khó đảm bảo, kim sĩ đại bằng thế nhưng là trời sinh thánh linh, dù coi như tại huyền linh thượng giới, cũng kém không nhiều là vô địch, ai còn có thể giết hắn. Tiêu phàm cười nói, là vô cực thiên tôn Hắc lân kêu lên, oa, thiên tôn lợi hại như vậy, không ngất sinh thánh linh đều không phải là đối thủ của hắn. Trong mắt to chiếu sáng rạng rỡ, tựa hồ đang suy nghĩ tượng vô cực thiên tôn quét ngang huyền linh thượng giới toàn không đối thủ tình hình. Tiêu phàm mỉm cười, nói, thiên tôn chu sát trời sinh thánh linh, cũng không chỉ một vị liền tiêu phàm biết, chỉ ít còn có một đầu ngân rực lôi bằng, là bị vô cực thiên tôn chém giết. Tựa hồ thất giả máng cũng cùng vô cực thiên tôn giao thủ qua, kim bằng tôn giả chính miệng nói, bị vô cực thiên tôn đánh cho răng rơi đầy đất. Vậy cái này sự tình hẳn là phát sinh lần trước giao diện sau đại chiến rồi. Âu Dương Minh Nguyệt hỏi, Đối với vị này cùng Hạo Thiên Tông khai phái tổ sư cùng thời đại đại nhân vật, nàng cũng vẫn luôn là rất ngưỡng mộ. Là, lần trước giao diện sau đại chiến không bao lâu, Thiên Tôn liền phi thăng tới Huyền Linh thượng giới. Đây cũng là phát sinh ở hắn phi thăng lên giới về sau rất nhiều năm sự tình, lúc trước phi thăng Huyền Linh thượng giới thời điểm, Vô Cực Thiên Tôn vẫn chỉ là Ngộ Linh hậu kỳ cảnh giới, mặc dù có truyền ngôn nói, Vô Cực Thiên Tôn là tại hạ giới đã đột phá đến hóa hư kỳ lúc này mới bị giao diện chi lực xa lánh, cưỡng ép phi thăng, bất quá tiêu phàm đối này còn nghi vấn. Tại giao diện chi lực áp chế xuống, tại hạ giới đột phá hóa hư kỳ bình cảnh, kia gần như không có khả năng. Mà lại, tựa hồ cũng không có cái kia tất yếu. Phi thăng lên giới về sau lại đột phá đến hóa hư kỳ, càng thêm bảo hiểm một chút, cần gì phải bốc lên nguy hiểm to lớn, định lấy cường đại giao diện áp lực đến cưỡng ép tiến dai. Dù coi như vô cực thiên tôn cũng là hỗn độn linh thể, cửu linh cây đều đủ, tốc độ tu luyện xa tại tu sĩ khác phía trên, từ chỉ là ngộ linh kỳ tu sĩ đến có thể chu sát cao cao tại thượng trưởng thành trời sinh thánh linh, cái kia cũng còn có một quãng đường rất dài muốn đi, đồng thời tràn đầy gian nan hiểm trở. Bất quá khiến người vui mừng là, vô cực thiên tôn hiển nhưng đã rất thuận lợi đi đến một bước kia, trở thành huyền linh thượng giới vô địch đại năng giả. Kia, thiên tôn về sau thế nào rồi? Hắn phi thăng tiên giới rồi sao? Hắc lân hỏi, mặt mũi tràn đầy đều là hướng tới ngưỡng mộ thần sắc dù coi như huyền linh thượng giới, cũng không phải trí cao giao diện, mà là bên trong cùng giao diện, tiên giới mới là trung cực giao diện, là tất cả người tu chân ngưỡng mộ hướng tới trung cực nhạc viên, chỉ có phi thăng thành tiên, mới có thể chứng đạo vĩnh sinh. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, cái này thẻ tre bên trong nhưng không có ghi chép, chỉ ít tại kim bằng tôn giả hạ giới trước đó, thiên tôn còn lưu tại huyền linh thượng giới. Lại sau này sự tình, kim bằng tôn giả mình cũng không biết chúng nữ đều gật đầu nói phải. Còn có kia trương thiên bằng chi cung, nó không phải hàng nhái, nó là chính phẩm tiêu phàm nói, ánh mắt lại rơi vào bên kia thiên bằng chi trên cung, ngay cả hắn chấn định như vậy tự nhiên người, trong mắt đều lộ ra lửa nóng thần sắc. Là chính phẩm, dùng kim xí đại bằng gân cốt tế luyện mà thành, tam nữ đều lấy làm kinh hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không phải tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Là dùng ngân dược lôi bằng gân cốt luyện chế mà thành như thế nào là dùng ngân dược lôi bằng gân cốt luyện chế mà thành. Lần này, tam nữ đều có chút không hiểu, chẳng lẽ bọn hắn chính đang đàm luật không phải kim xí đại bằng mà là ngân dược lôi bằng a mặc dù đều là trời giống chim thánh linh hai cái này khác nhau hay là rất rõ ràng tiêu phàm khổ cười nhẹ một tiếng nói kỳ thật cái này trương thiên bằng chi cung dùng vật liệu thật đúng là có điểm phức tạp chủ thể là ngân dược lôi bằng gân cốt nhưng bên trong còn trộn lẫn vào không ít cái khác thánh linh gân cốt vật liệu trong đó liền bao quát kim xí đại bằng còn có thiên phượng thật linh năm đó ngân dược lôi bằng cùng vô cực thiên tôn tranh đấu bị thiên tôn diệt sát, tự bạo thân thể, thiên tôn chỉ thu tập được nửa viên nội đan cùng một bình nhỏ tinh huyết, mặt khác nửa viên nội đan cùng tinh huyết cùng đại lượng gân cốt, lại bị kim sĩ đại bằng thu đi. Vô cực thiên tôn cùng ngân rực lôi bằng đánh trận thời điểm, có không ít đại năng giả ở một bên quan chiến, kim sĩ đại bằng chính là trong đó một trong về sau kim xí đại bằng liền dùng thu tập được lôi bằng gân cốt, tăng thêm cái khác một chút thánh linh vật liệu, luyện thành chương này trấn thiên cung. Bởi vì dùng đến mấy loại trời chim thánh linh vật liệu, cho nên đặt tên là thiên bằng chi cung Âu Dương Minh Nguyệt nhíu mày nói. Bảo vật như vậy, hẳn là một lớn lợi khí, vì cái gì kim sĩ sí đại bằng không lưu lại mình phòng thân, lại muốn giao cho một tên tu vi quá thấp hóa thân mang đi. Về sau kim sĩ sí đại bằng cũng cùng vô cực thiên tôn trở mặt, ra tay đánh nhau, thiên bằng chi cung thế nhưng là khó được đại sát khí. Tiêu phàm gật gật đầu, nói, đây là bởi vì thiên bằng chi cung có phá giới chi lực. Tu sĩ cấp cao từ thượng giới đến đến hạ giới, Cùng hạ giới tu sĩ phi thăng lên giới đồng dạng gian nan, thậm chí càng càng khó một chút. Giao diện áp lực đối tu sĩ cấp cao đến nói, là một đạo khó mà vượt qua cánh cửa. Tu sĩ cấp cao hạ giới, bình thường tình hình dưới, muốn thông qua nghịch giới thông đạo. Hạ giới trước đó, phải làm cho tốt hết thảy chuẩn bị, bao quát tự hạ tu vi, đem cảnh giới áp chế ở dưới cùng giao diện có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Sau đó tại hạ giới đợi thời gian còn không thể quá dài, kỳ hạn vừa đến, lập tức liền muốn trở về thượng giới đi nếu không giao diện chi lực liền sẽ đem nhục thân trực tiếp đè nát mặc dù cái này thẻ tre bên trong ghi chép nói không tỉ mỉ, nhưng cũng có thể đoán đến, lúc ấy tình hình 10 điểm nguy cấp, căn bản liền không khả năng để hắn có thời gian đi tìm nghịch giới thông đạo, càng không khả năng để hắn dù bận vẫn ung dung làm tốt hạ giới chuẩn bị. Vì tương lai một ngày kia có thể đông sơn tái khởi, kim sĩ đại bằng cũng chỉ có thể đem thiên bằng chi cung giao cho cái này hóa thân. Hắc lân nhìn qua ngày đó bằng chi cung, mân mê miệng nhỏ nói. Bảo bối là bảo bối tốt, Đáng tiếc chúng ta dùng không được." Tiêu Phàm cười cười nói, "Kia cũng chưa chắc, chỉ cần bảo bối nơi tay, cẩn thận nghiên cứu, luôn có thể nghiên cứu ra một điểm môn đạo đến. Loại này có thể xé rách hư không lợi khí, tổng cũng không thể cứ như vậy nhàn rỗi đối với nghiên cứu học vấn, tiêu chân nhân nhất quán rất có lòng tin. Lúc trước hắn nếu không phải bái tiến vào vô cực môn, chỉ sợ sớm đã trở thành một vị học vấn mọi người. Kỳ thật trên thẻ trúc cũng ghi chép thiên bằng chi cung phương pháp sử dụng." chỉ bất quá kim bằng tôn giả là dựa theo mình toàn thịnh lúc tu vi cảnh giới đến thiết lập tiêu phàm dưới mắt cảnh giới cùng hắn kém đến quá xa kim bằng tôn giả ghi lại cái này phương pháp sử dụng cũng chỉ có thể làm làm tham khảo Âu Dương Minh Nguyệt mắt đẹp đều rơi vào bên kia cổ dài ngọc trên bình kia bình ngọc óng ánh sáng long lanh chạm trổ cực kỳ tinh xảo tản ra ánh sáng dịu dịu rất rõ ràng không là phàm phẩm chỉ ít tại Âu Dương Minh Nguyệt xem ra toa ma giới dạng này dưới cùng giao diện sợ là điêu không ra dạng này bình ngọc tới Tiêu Phàm, Thiên Diệu Tiên Tử cùng hắc lần ánh mắt, cũng kìm lòng không đặng từng theo hầu đến, rơi vào kia ngọc trên bình. Nếu như chúng ta có thể tìm tới mặt khác nửa viên ngân dược lôi bằng nội đan, lại cùng trong cơ thể người kia nửa viên hòa làm một thể lời nói, có phải là liền có biện pháp kéo ra cái này Trương Thiên bằng chi cung rồi. Âu Dương Minh Nguyệt hai mắt có chút bắt đầu híp mắt, nhẹ nói, trong con ngươi lại là tinh quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng rạng rỡ. Khó mà nói, chưa thử qua sự tình nhưng có thể tìm tới mặt khác nửa viên nội đan hòa làm một thể chỗ tốt khẳng định là không nhỏ tiêu phàm miệng thảo luận đã đi thẳng tới bàn trước đó vươn tay ra lại bắt lấy cái kia trắng cái hộp ngọc hộp ngọc bên trên phong ấn một tấm bùa chú mặc dù thời gian xa xưa trên bùa chú linh lực nhưng lại chưa hao hết vẫn như cũ còn phát ra hào quang nhỏ yếu bất quá đã suy yếu đến đây phù lục mặc kệ lúc trước luyện chế ra sao cùng tinh xảo dưới mắt đều khó không được tiêu phàm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra kia phù lục liền nhẹ nhàng bay lên, ở giữa không trung quang mang lóe lên, triệt để hóa thành cho tàn. Hộp ngọc mở ra, vượt quá mọi người dự kiến chính là, bên trong hộp ngọc cũng không như trong tưởng tượng kỳ chân dị bảo, mà là một mảnh nhìn như tàn tạ ngọc giản, cùng tiêu phàm từ ô nhân thủ bên trong đạt được kia phiến nguyên hư phù có chút tương tự, nhưng ngọc giản bên trên khắc họa phù văn càng thêm tinh xảo, càng thêm cổ phác, cho người cảm giác cũng càng thêm nặng nề, xem xét phía dưới liền cảm giác, đây là 10 điểm trọng yếu đồ vật. Kim bằng tôn giả phá giới mà đến, một mực đem ngọc giản này tùy thân mang theo, đủ thấy nó trọng yếu. Tiêu phàm đem ngọc giản cầm ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve một lát, không có cảm ứng được cái gì nguy hiểm, lúc này mới đem ngọc giản dán tại trên chán, đầu tiên là hai mắt nhắm lại, lập tức song mi bỗng nhiên dơ lên, lên tiếng kinh hô. Làm sao có thể, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người liền đều có chút lo âu nhìn xem hắn, không biết hắn tại cái này trong ngọc giản, đến cùng phát hiện cái gì. Chọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, tiêu phàm mới rốt cuộc đem ngọc giản để xuống, sắc mặt âm tình bất định, trong mắt lại tràn đầy ý mừng rỡ, cho thấy phải trong ngọc giản, có hắn vẫn luôn đang tìm kiếm nội dung. Trong ngọc giản là cái gì? Như trước vẫn là hắc lân mở miệng hỏi thăm, đầy cõi lòng hiếu kỳ. Tiêu phàm khẽ lắc đầu, tiện tay đem ngọc giản đưa cho một bên thiên diệu tiên tử. Nói, ngươi xem một chút, Âu Dương Minh Nguyệt sau nghi có chút nhau một chút, chỉ là động tác này biên độ cực nhỏ, rất dáng vẻ lơ đáng, không cẩn thận nhìn nàng chằm chằm, cơ hồ không phát hiện được. Nhưng tiêu phàm phát giác được, liền hướng nàng thoảng qua gật đầu. Tựa hồ là tại hướng nàng làm một loại nào đó giải thích. Ngọc giản này bên trong ghi lại nội dung, khẳng định cũng cùng thiên diệu tiên tử hoặc là cùng thiên diệu cung tương quan, nếu không tiêu phàm sẽ không tận lực nhắc nhở thiên diệu tiên tử nhìn một chút. Thiên diệu tiên tử đem ngọc giản dán tại trên chán, rất nhanh, song nghi cũng nhào lên, tựa hồ có chút không hiểu, tiếp theo thần sắc trên mặt biến ảo. Tựa như có chút không dám tin tưởng dáng vẻ, cuối cùng lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, cùng tiêu phàm đồng giảng, tràn đầy kinh hỉ chi ý. Không sai, đây là chúng ta thiên diệu cung trường sinh quyết. Rốt cục, thiên diệu tiên tử chậm rãi buông xuống ngọc giản, lại là vui vẻ lại hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ vẫn có chút khó có thể tin. Thiên diệu cung trường sinh quyết, lần này, đến phiên Âu Dương Minh Nguyệt kinh ngạc, thiên diệu cung chỗ khanh Vân Châu, mặc dù là tại đại triệu quốc cảnh nội, cùng hạo Dương thành khoảng cách cũng không tính quá xa ở vào đại triệu quốc cùng đại tề nước chỗ giao giới, trước đây ít năm, bởi vì tầm bảo đồ nguyên nhân, hạo nhật môn cùng thiên diệu cung toàn diện trở mặt. Âu Dương Minh Nguyệt đối thiên diệu cung cũng làm qua kỹ càng hiểu rõ, đối thiên diệu cung tình huống biết được rất rõ ràng. Trong truyền thuyết, trường sinh quyết là thiên diệu cung trí cao vô thượng tuyệt học. Tu luyện trường sinh quyết đúng phương pháp, có rất lớn khả năng tiến giai ngộ linh kỳ. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Thiên Diệu Cung đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ngộ linh kỳ tu sĩ. Cho nên cũng liền không ai đối cái này truyền thuyết rất để ý, hoặc là Thiên Diệu Cung ép căn bản không hề cái này cái gọi là trường sinh quyết, hoặc là chính là cái này trường sinh quyết đã sớm thất truyền. Âu Dương Minh Nguyệt tương đối có khuynh hướng cái sau. Thiên Diệu Cung hẳn là có cái này trường sinh quyết truyền thừa, bởi vì nhiều năm trước kia, Thiên Diệu Cung đã từng đi ra không chỉ một vị ngộ mộ linh kỳ tu sĩ, thời kỳ toàn thịnh, uy danh lan xa, không tại một chút một cùng một đại tông môn phía dưới chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì cái này trường sinh quyết liền thất truyền từ đây liền không còn xuất hiện mộ linh kỳ tu sĩ mà bây giờ thiên diệu tiên tử lại nói cái này trong ngọc giản ghi lại là thiên diệu cung trường sinh quyết cũng khó trách âu dương minh nguyệt nửa tin nửa ngờ đây chính là từ huyền linh thượng giới lưu truyền tới nay ngọc giản làm sao lại ghi chép cái này thiên diệu cung tu luyện công pháp đâu thiên diệu tiên tử cũng không nói nhiều tiện tay liền đem ngọc giản đưa cho âu dương minh nguyệt thiên diệu tiên tử cùng Âu Dương Minh Nguyệt may mắn thế nào ở đây gặp mặt, kỳ thật nội tâm khó xử nhất hay là tiêu chân nhân. Hai vị này bạn lữ, ngày bình thường đều là cao cao tại thượng, ngạo khí mười phần, mà lại trước kia còn rất không thích hợp, thậm chí có thể nói là tử địch, bỗng nhiên ở giữa, liền thành tỉ muội có trời mới biết trong lòng các nàng đầu đến cùng nghĩ như thế nào. Cho nên tiêu chân nhân cho tới nay, trong lòng đều có chút lo sợ bất an. Bây giờ thiên diệu tiên tử động tác này, lại làm cho tiêu phàm âm thầm thở vào một cái, nhìn về phía thiên diệu tiên tử ánh mắt bên trong, đầy chứ ý cười. Rất hiển nhiên, thiên diệu tiên tử là không nguyện ý để hắn khó xử, lúc này mới thoải mái đem trường sinh quyết đưa cho Âu Dương Minh Nguyệt, mặc cho nàng duyệt nhìn. Cần biết cái này trường sinh quyết chính là thiên diệu cung trí cao vô thượng tuyệt học truyền thừa. Trên lý luận, thiên diệu cung trước mắt cùng hảo thiên tông hay là đối địch, hảo thiên tông sát thương không ít thiên diệu cung đệ tử, mà thiên diệu tiên tử trên tay cũng làm hỏng rất nhiều hảo thiên tông đệ tử tính mệnh. Âu Dương Minh Nguyệt cũng là bất động thanh sắc tiếp nhận Ngọc Giản, không chút do dự dán lên cái chán. Duyệt nhìn qua Ngọc Giản về sau, Âu Dương Minh Nguyệt thần sắc lại mang theo mấy phân nghi hoặc. Cho ta xem một chút, Hắc Lân đã có chút không kịp chờ đợi, một thanh liền từ Minh Nguyệt tỉ tỉ trong tay đoạt lấy Ngọc Giản, dán lên cái chán. Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng hơi nhếch lên, khó được lộ ra một sợi mỉm cười. Đối tiêu phàm đầu này bản mệnh linh sủng, hắn mỗi vị bạn nữ đều yêu thích có thừa. Theo một ý nghĩa nào đó nói, thậm chí có thể đem tiêu phàm cùng Hắc Lân xem là một thể. A, à, đây là Trường Sinh Tướng a. Hắc Lân đối trong ngọc giản ghi lại nội dung, lại có khác biệt cách nhìn, rất nhanh liền ồn ào. Vô cực 9 Tướng Thiên, Trường Sinh Tướng thứ 8. Tại vô cực trong truyền thừa, Trường Sinh Tướng cực kỳ quan trọng, trong truyền thuyết, là thông hướng vĩnh sinh đại đạo khẩn yếu nhất một cái khâu. Chỉ có tu luyện Trường Sinh Tướng, mới có thể thông hiểu sinh lão bệnh tử trung cực áo nghĩa, từ đây loại trừ tạp niệm, chứng đạo vĩnh sinh. Cho tới nay tiêu phàm đều đang cố gắng truy tìm trường sinh tương hòa tạo hóa tướng. Lại cũng không nghĩ ra, vậy mà tại kim bằng tôn giả đồ cất giữ bên trong, tìm được trường sinh tướng pháp quyết. Hắc lân mặc dù không có tu luyện qua thuật pháp, nhưng làm tiêu phàm bản mệnh linh sủng đối vô cực chín tướng thiên lại rất quen thuộc. Tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra được, trong ngọc giản ghi lại chính là vô cực môn thất truyền đã lâu trường sinh ý tưởng quyết. Không sai, đây chính là trường sinh tướng, đồng thời cũng là thiên diệu cung trường sinh quyết Âu Dương Minh Nguyệt ngắt lời nói. Thiên Diệu cung trường sinh quyết, chỉ là trong đó một tiểu bộ phân a. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, mảnh này trong ngọc giản ghi lại, là cực kỳ hoàn chỉnh trường sinh ý tưởng quyết, điểm này là chắc chắn sẽ không sai. Tiêu Phàm cứ việc trước kia chưa từng gặp qua trường sinh tướng đôi câu vài lời, nhưng hắn đã đem thiên nhân tướng tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới tối cao, ngẫu nhiên cũng sẽ đột phá đến cao hơn lĩnh vực, cho nên gặp một lần ngọc giản này bên trong ghi lại nội dung, liền có thể 100% khẳng định, đây chính là trường sinh tướng cùng hắn dĩ vãng tu luyện vô cực ý tưởng một mạch tương thừa. Mà thiên diệu cung trường sinh quyết, xác thực chỉ là trong đó một tiểu bộ thuộc bổn phận cho, tất cả cùng tướng thuật tương quan hết thảy độ dài, đều không thuộc về thiên diệu cung truyền thừa. Nghiêm chỉnh mà nói, thiên diệu cung trường sinh quyết, chính là từ vô cực trường sinh tướng công pháp diễn biến mà tới. Tiêu phàm đã từng học qua không ít thiên diệu cung tuyệt kỹ, cùng thiên diệu tiên tử tấp nập trao đổi qua tu luyện tâm đắc, lúc này mới có thể từ trường sinh tướng bên trong một chút liền phân biệt ra được trường sinh quyết bộ phân tới. Thiên diệu cung trường sinh quyết là một thiên đơn độc tu chân công pháp, cùng tướng thuật bói toán không quan hệ. Bất quá nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được, vô cực môn cùng thiên diệu cung năm đó quan hệ ra sao chờ mật thiết, vậy mà đem vô cực chín tướng thiên một bộ phân, trực tiếp diễn biến thành thiên diệu cung trấn cung chi bảo. Cũng khó trách nhiều năm qua, tu chân giới một mực đều đem thiên diệu cung coi là là vô cực môn biệt viện, không ít vô cực môn tu sĩ cấp cao, đều cùng thiên diệu cung trưởng lão thông gia hợp thể song tu. Cái này nguồn gốc, thật thâm hậu cực kỳ, bây giờ tìm về thất truyền nhiều năm trường sinh quyết, đã đạt đến tại nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại thành thiên diệu tiên tử, thật là có hy vọng đột phá bình cảnh, đặt chân ngộ linh kỳ cảnh giới, trở thành cái này một giới tối cao đẳng cấp đại năng giả. Về sau chúng ta có thể cẩn thận nghiên cứu và thảo luận một chút vô cực chín tướng thiên tiêu phàm nói khẽ với Âu Dương Minh Nguyệt nói. Âu Dương Minh Nguyệt cũng là bói toán đại sư, cùng nàng nghiên cứu và thảo luận tướng thuật, rất thích hợp. Vô cực truyền thừa, cho tới bây giờ đều là ý chí uyên bác, quảng nạp chúng ra sở trường, xưa nay không bản thân thiết chí hàng rào. Huống chi Âu Dương Minh Nguyệt đã là hắn song tu bạn lữ, cũng coi là vô cực môn con dâu, cùng vợ mình nghiên cứu thảo luận vô cực truyền thừa công pháp, chính là đương nhiên. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng biểu môi, lập tức chuyển biến thành mỉm cười chi ý. Tiêu chân nhân không khỏi âm thầm thở phào một cái, cái này một bát nước thật đúng là phải giữ thăng bằng, bằng không mà nói vô luận ai cho hắn làm điểm tiểu tính tình đều đủ hắn uống một bình hắc lân lại không để ý tới ba người bọn họ ở giữa loại này vi diệu quan hệ chỉ lo đặt câu hỏi làm sao chúng ta vô cực môn tướng thuật rơi xuống kim bằng hóa thân trong tay chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn học tập công pháp của chúng ta tiêu phàm cười cười nói hắc lân người cái này thật đúng là hỏi khó ta ta cũng không phải bụng hắn bên trong côn trùng mấy vạn năm trước tại huyền linh thượng giới đến cùng xảy ra biến cố gì trong ngọc giản đã không có ghi lại, hắn lại nơi nào làm được rõ ràng. Hắc lân lắc đầu, nói, ta đoàn A, khẳng định là kim sĩ sí đại bằng đối với chúng ta vô cực môn không có hảo ý, từ vô cực thiên tôn trong tay trộm đi trường sinh tướng công pháp, lúc này mới chọc giận thiên tôn, đem hắn diệt. Ha ha, người cái này cái đầu nhỏ thật đúng là cảm tưởng đâu. Tiêu phàm đầu tiên là sững sờ, lập tức lại có phần có điều mộ ra gật gật đầu. Hắc lân nói, có lẽ cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý đâu. Mặc dù không nhất định chính là sự thật, nhưng cũng không phải không có một chút khả năng. Nếu không, vô duyên vô cớ, vô cực thiên tôn cũng không sẽ cùng một đầu trời sinh thánh linh trở mặt. Mặc kệ như thế nào, đây đều là niềm vui ngoài ý muốn. Thiên Diệu tiên tử trên mặt cũng rất khó được lộ ra nụ cười vui mừng. Cái kia kim sắc chữ vật vòng tay, làm công rất tinh xảo. Bất quá tiêu phàm bọn người không có ký thác cái gì kỳ vọng cao. Kim bằng tôn giả bài trừ giao diện áp lực thời điểm, tiêu hao chi lớn có thể suy ra mà lại hắn là vội vàng đi, trước đó vẫn chưa làm cái gì chuẩn bị đầy đủ. Thân là kim sĩ đại bằng hóa thân, ngày bình thường hắn cũng không cần thiết đem tất cả gia sản đều tùy thân mang theo. Đến hạ giới về sau, kim bằng tôn giả lại vội vàng tại mê hồn đảo kiến tạo cự hình không gian pháp trận, kiến tạo phong ấn mình thần hồn mật thất, cũng không có cái gì thời gian đi vơ vét tài phú. Vì vậy, tiêu phàm có thể kết luận, kim bằng tôn giả có thể là cái quỷ nghèo. Sự thật chứng minh, tiêu phàm suy đoán trên cơ bản là chính xác. Bất quá, tại chữ vật phòng tay bên trong phát hiện tầm 10 khỏa linh thạch cực phẩm, hay là nhưng tiêu phàm bọn người giật nảy cả mình. Đối với bọn hắn đến nói, linh thạch không hiếm thấy, nhưng linh thạch cực phẩm nhưng lại coi là chuyện khác. Tại hạ cùng giao diện, linh thạch cực phẩm chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ có tại cũng đủ lớn cực phẩm linh mạch ở trung tâm mới có thể sản xuất như vậy một viên nhỏ tới. Đây là bởi vì nhận dưới cùng giao diện thiên địa linh khí không đủ hạn chế, chú định linh thạch cực phẩm khó gặp khó cầu. Nhiều năm trước, linh trạch cũng bởi vì một viên cực phẩm thổ linh thạch mà cùng nguyên linh giáo đại giáo tôn trở mặt, bị đuổi giết rất nhiều năm, không thể không tại hắc huyên chi địa tị nạn. Cái này kim sắc chữ vật vòng tay bên trong, thế mà cất giữ tầm 10 khỏa linh thạch cực phẩm, quả thực chính là một món khổng lồ tài phú cách sưu. Linh thạch cực phẩm tại hạ cùng giao diện là có tiền mà không mua được, tuyệt đối không thể có thể sử dụng cái khác cao dai linh thạch đến quy ra giá trị, chỉ có thể dùng cái khác chân quý bảo vật tiến hành trao đổi. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là tại hạ cùng giao diện mà nói, tại Huyền Linh thượng giới, linh thạch cực phẩm cố nhiên cũng rất đáng tiền, cũng tuyệt đối không phải như vậy hiếm thấy khó cầu. Thiên Bằng đại nhân hóa thân tôn giả, chữ vật vòng tay bên trong chỉ còn lại có chỉ là tầm 10 khỏa linh thạch, đủ thấy nghèo đến kịch liệt. Đa số linh thạch đều đã sớm tiêu hao sạch sẽ, 10 khỏa linh thạch cực phẩm, nho nhỏ để tiêu phàm bọn người kích động một thanh. Sau đó, Tiêu Phàm tại chữ vật vòng tay bên trong tìm được một cái kim sắc đao bàn. Cái này đao bàn, chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, toàn thân kim quang nóng lánh, đao bàn bên trong. Lẳng lặng nằm 120 chuôi dài gần tức phi đao màu vàng ống, sắp xếp phải chỉnh chỉnh tề tề. Phi đao dù nhỏ, lại là hậu bối mỏng lưỡi đao, lộ ra cực kỳ cường đại linh khí, rất rõ ràng là lấy trời chim lông vũ luyện chế mà thành. Đây cũng là kim bằng tôn giả mình dùng binh khí, thiên diệu tiên tử cẩn thận xem kim sắc đao bàn cùng tiểu xảo tinh xảo phi đao về sau, nói. Âu Dương Minh Nguyệt thử nghiệm thúc làm một chút đau trong mâm phi đao, nhẹ gật đầu nói: Khả năng này là hắn cấp bậc vẫn còn tương đối thấp thời điểm pháp bảo sử dụng từ cái này phi đao màu vàng óng bên trên lộ ra linh khí liền có thể phán đoán được đi ra cơ bản cùng kim bằng tôn giả điều khiển kim bằng lão tổ nhục thân về sau huyễn hóa ra đến phi đao màu vàng óng không sai biệt lắm thuộc về ngộ linh kỳ tu sĩ pháp bảo sử dụng nếu thật là kim bằng tôn giả đại đạo đã thành về sau sử dụng binh khí bảo vật lấy bọn hắn dưới mắt tu vi cảnh giới kia là vô luận như thế nào đều thúc đẩy không được. Hoặc là chỉ có thể miễn cưỡng kích phát trong đó một tiểu bộ phân uy năng, thật giống như lôi quang tháp, nàng cùng tiêu phàm đều chỉ hiểu được một chút ra mau, còn có là đồ vật cần bọn hắn đi khai quật. Âu Dương Minh Nguyệt lập tức đem kim sắc đao bàn đưa tới thiên diệu tiên tử trong tay. Nói, bộ phi đao này số lượng đông đảo, uy lực hẳn là không tiểu. Vừa vặn cùng các người thiên diệu cung đường lối tương đối tương hợp. Đại trưởng lão chỉ mới nói nửa câu, nhưng ý kia tất cả mọi người minh bạch thiên diệu cung danh sương đại triệu quốc thiên môn thứ nhất, ngày thường cùng người giao thủ, cũng là hoa văn trồng chất. Cơ biến vạn đoan, nếu không phải như thế, nàng giả trang tiêu phàm cũng không thể ngay cả kim bằng tôn giả đều bị giấu giếm được đi. Phi đao loại hình vũ khí, quả nhiên vẫn là thiên diệu tiên tử đến sử dụng càng thêm phù hợp, có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn tới. Huống hồ, tiêu phàm đã đem lôi quang tháp đưa cho Âu Dương Minh Nguyệt, đại trưởng lão cũng cảm thấy tiêu chân nhân hẳn là xử lý sự việc công bằng thiên diệu tiên tử cũng không cự tuyệt, tiện tay tiếp nhận đao bàn. Âu Dương Minh Nguyệt nói không sai, nàng cũng cảm thấy mình cùng bộ phi đao này hữu duyên. Nếu như thế, liền tất muốn từ chối. Trừ cái này kim sắc đao bàn, tiêu phàm còn từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái màu xanh trắng hộp ngọc. Hộp ngọc không lớn, nhưng toàn bộ hộp ngọc bên ngoài đều dán đầy phù lục, hào quang sán lạn, linh khí bay dương. Đã nhiều năm như vậy, những bùa chú này lại còn sáng sủa như mới. Thận trọng như thế việc, lại không biết trong hộp ngọc đến cùng cất giấu loại nào bảo vật. Tiêu phàm không có vội vã đem hộp ngọc mở ra, mà là trước bày ra một cái cỡ nhỏ không gian cấm chế, lúc này mới cách làm vén đi hộp ngọc phía trên phong ấn phù lục. Ngay tại phù lục nhấc lên nháy mắt, nguyên bản thường thường không có gì lạ màu xanh trắng hộp ngọc mặt ngoài, bỗng nhiên liền kết một tầng băng xương, xung quanh nhiệt độ không khí, bỗng nhiên hạ xuống, hơn nữa là nháy mắt, không gian bên trong liền bắt đầu ngưng kết ra băng xương, mắt trần có thể thấy băng hoa, đang nhanh chóng hướng bốn phía mở rộng. Ngay sau đó, một tiếng thanh thúy kêu to, một đạo màu lam nhạt cái bóng, từ trong hộp ngọc bắn ra, hóa thành một đầu vài tấc lớn nhỏ tiểu phượng hoàng, toàn thân trình màu lam nhạt, kéo lấy hai đầu thật dài lông đuôi, phảng phất từ cực phẩm hàn băng điêu khắc mà thành, rõ ràng rành mạch, hai cánh chấn động, liền hướng lên phía trên kích bắn đi, muốn thoát khốn mà đi. Tiêu phàm thấy thế, không kịp ngẫm nghĩ nữa, cổ tay khẽ đảo, một cố cường đại vô song tinh viêm chi lực, lập tức hướng cấm chế không gian bên trong quán chú mà đi. May mà hắn đã sớm chuẩn bị, bày ra cái không gian này cấm chế, bằng không, cái này băng phượng như thế kỳ quỷ vạn phần lao ra, bất ngờ không đề phòng, nơi nào còn có thể ngăn ngăn được. Chỉ sợ liền để nó chạy mất, tinh viêm chi lực bay vào tiến vào cấm chế không gian, để tiêu phàm bọn người đều thất kinh tình hình phát sinh, vậy mà nháy mắt liền biến thành hư ảo. Tiêu phàm tu luyện tinh viêm chi lực, đến từ phương Nam ly hỏa chi tinh, Tính được là giữa thiên địa tương đối thuần túy một loại tinh viêm thần thông, trải qua vô số lần thực chiến nghiệm chứng, chứng minh uy lực cực kỳ cường đại, dù coi như là so hắn cảnh giới cao hơn đối thủ, cũng chưa từng có người chính diện nghênh kích qua. Ai ngờ cùng đầu này màu lam nhạt băng phượng giao thủ, kết quả thế mà là bại hoàn toàn. Mắt thấy Tiêu Phàm chính muốn lần nữa tăng lớn tinh viêm chi lực rót vào, Thiên Diệu Tiên tử bỗng nhiên nói: "Tiêu Phàm, băng hỏa thiên địch, không thể quá miễn cưỡng." Tiêu Phàm bừng tỉnh, nếu như hắn tiếp tục tăng lớn tinh viêm chi lực, có lẽ thật có thể đánh bại đầu này nho nhỏ băng phượng, nhưng cũng vô cùng có khả năng triệt để hủy đi một kiện bảo vật. Hắn đương nhiên nhìn ra được, cái này băng phượng chỉ là huyễn hóa ra đến hư ảnh, chính vì vậy, liền càng muốn chú ý cẩn thận. Một khi đem bảo vật huyền băng chi lực hao hết, bảo vật cũng liền hủy đi. May mà Tiêu Phàm thần thông quảng đại, không sử dụng tinh viêm chi lực, cũng có những biện pháp khác có thể thu phục cái này băng phượng. Lúc này đem Càn Khôn đỉnh tế ra, từng đạo pháp quyết đánh vào trong đỉnh, từng vòng từng vòng chữ đồ án màu đỏ nổi lên, dần dần tràn đầy tại cấm chế không gian bên trong, một chút xíu cắt những cái kia xương lạnh khối băng, đem băng phượng hướng màu xanh trắng trong hộp ngọc áp chế xuống. Cái này băng phượng chỉ là cái nào đó bảo vật kỳ hàn chi lực biến thành. Tự nhiên không có khả năng đối kháng không gian chi lực. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, băng phượng rốt cuộc bị triệt để áp xúc tại một cái cực tiểu nhân không gian bên trong, vô luận nó như thế nào tả sung hữu đột, kiệt lực ruộng, cũng vô sự vô bổ, cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng kêu to, trong chớp nhoáng từng mảnh vỡ vụn hóa thành từng đóa từng đóa mỹ lệ băng hoa, tiêu tán thành vô hình. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trong hộp ngọc lẳng lặng nằm một viên màu xanh trắng hạt châu nhỏ, nhưng lại rất bất quy tắc. Nhìn qua, không chút nào thu hút, thật làm cho người không tưởng tượng được, vừa rồi kia cực hàn băng phượng, vậy mà là thứ này biến thành, đây là cái gì? Hắc Lân nhịn không được hỏi, không có người trả lời nàng, chốc lát tiêu phàm mới lên tiếng, đây là hàn cực băng phượng hoa hạt giống, ngữ khí trần chờ, tựa hồ cũng không thể khẳng định. Cái gì là hàn cực băng phượng hoa? Lần này, lại là ba cái giọng nữ cùng nhau đặt câu hỏi. Ngay cả đại trưởng lão cùng thiên diệu tiên tử đều chưa từng nghe nói qua loại vật này. Tiêu phàm nghĩ nghĩ, nói, nam cực y kinh bên trên ghi chép, hàn cực băng phượng hoa không phải chúng ta dưới cùng giao diện đồ vật, mà là sinh tại huyền linh thượng giới một loại cực hàn chi vật. Nghe nói dù coi như tại huyền linh thượng giới, cũng có thể xếp tiến vào cực hàn chi vật 10 hạng đầu bên trong. Bình thường tại loại này băng hàn thuộc tính cường đại linh thú thậm chí là thánh linh xào huyệt phụ cận mới có thể sinh trưởng. Chỉ cần tại băng hàn thuộc tính bảo vật cùng binh khí bên trong, thêm thêm một chút băng phượng hoa chất lỏng đi vào, uy lực lập tức tăng gấp bội. Loại này cực hàn chi lực, có rất ít người có thể ngăn cản được điểm này, chúng nữ đều không có phản bác. Tiểu băng phượng uy lực, vừa rồi các nàng đã tận mắt chứng kiến qua chỉ là một hạt giống huyễn hóa ra đến hư ảnh liền đã như thế cao minh âu dương minh nguyệt gật đầu nói đã như vậy thứ này đối với chúng ta tác dụng không lớn chỉ là một hạt giống tại hạ giới còn không cách nào bồi dưỡng dù coi như tại huyền linh thượng giới là có lai lịch lớn chi vật dưới mắt đối với bọn hắn đến nói cũng chính là gân gà tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng nói ta đến nghĩ một chút biện pháp tại hạ giới địa phương khác không có cách nào bồi dưỡng nhưng chưa chắc tại nam cực tiên ông linh dược vườn bên trong cũng không thể bồi dưỡng nếu thật là đem thứ này bồi dưỡng thành công ngày sau băng hàn thuộc tính thần thông uy lực liền có thể dễ như trở bàn tay nâng cao một bước đi âu dương minh nguyệt liếc hắn một cái không nói thêm gì có quan hệ nam cực tiên ông linh dược vườn hết thảy tiêu phàm còn không có cùng nàng nhắc qua cũng không phải tiêu phàm không tin được nàng cố ý muốn đối nàng giấu diếm mà là bọn hắn chân chính cùng một chỗ thời gian cũng không nhiều cũng không có cho tới linh dược vườn sự tình chờ thời cơ thích hợp thời điểm tiêu phàm tự nhiên sẽ nói cho nàng Đối với mình người yêu, Tiêu Phàm cho tới bây giờ liền không có muốn dự định tận lực giấu giếm cái gì. Tại Tiêu Phàm mà nói, bạn lữ ở giữa nếu như ngay cả tin tưởng lẫn nhau đều làm không được, kia căn bản liền không nên cùng một chỗ. Tại không có thấy tận mắt đến Nam Cực Tiên Ông Linh Dược Vườn thời điểm, Âu Dương Minh Nguyệt nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng, thế gian còn sẽ có như thế nghịch thiên bảo vật tồn tại. Chỉ sợ cái này mới thật sự là tạo hóa chi bảo, có thể không nhìn một giới lực lượng pháp tắc. Tiêu Phàm hai tay liền động từng đạo pháp quyết đánh vào đến càn khôn đỉnh bên trong, trừ màu đỏ hỗn độn đồ án không ngừng bay ra, một vòng lại một vòng đem kia màu xanh trắng hộp ngọc trùng điệp bao vây lại, bảo đảm trong hộp ngọc hàn cực băng phượng hoa lại không có chạy trốn khả năng, mới cẩn thận từng ly từng tí đem không gian cấm chế triệt hồi, một lần nữa dùng tấm bùa kia đem hộp ngọc phong ấn, thu hồi kim sắc chữ vật vòng tay bên trong. Trừ cái này băng phượng hạt giống hoa tử, chữ vật vòng tay bên trong cũng chỉ còn lại có một chút linh thú vật liệu. Mà những linh thú này vật liệu, lại khiến Tiêu Phàm vừa mừng vừa sợ. Tại kim bằng tôn giả trong mắt, những linh thú này vật liệu cấp bậc không cao, không được cái gì đại tác dụng, nhưng ở Tiêu Phàm trong mắt cũng tuyệt đối là khó gặp đồ tốt. Thử nghĩ một đầu mộ linh kỳ yêu thú vật liệu, tại dạng này dưới cùng giao diện, tới nơi nào để tìm. Tại kim bằng tôn giả xem ra, lại chỉ có thể tùy tiện ném ở một bên. Như thế nói đến, kim bằng tôn giả thật đúng là không phải cái quỷ nghèo, mà là hắn Tiêu Phàm đại quý nhân chân chính để tiêu phàm tim đập rộn lên, hai mắt trợn thật lớn, đương nhiên vẫn là kia cổ dài trong bình ngọc nửa viên ngân dược lôi bằng nội đan. Tất cả mọi người đoán được không sai, trong bình ngọc chứ, chính là bọn hắn vẫn luôn đang suy đoán ngân dược lôi bằng nội đan. Bởi vì tiêu phàm thể nội liền có nửa viên ngân dược lôi bằng nội đan, cho nên căn bản là không cần đến bất luận cái gì nghiệm chứng, mở ra bình ngọc nháy mắt, một cỗ huyết khí phóng lên tận trời, thậm chí so Tiêu Phàm Âu Dương Minh Nguyệt Thiên Diệu Tiên Tử bọn người ở tại Long Thần đảo nhìn thấy huyết tế tràn cảnh còn muốn càng thêm huyết tinh, ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa cùng thiên địa linh khí còn muốn tràn đầy. Trừ trời sinh thánh linh tinh huyết, không có khả năng lại có những vật khác có thể để Tiêu Phàm bọn hắn sinh ra cảm giác như vậy. Có Hàn Cực Băng Phượng Hoa giáo huấn phía trước, Tiêu Phàm sớm đã bày ra càng thêm cường đại cấm chế không gian, thậm chí một mực tế lên Càn Khôn đỉnh, bày ra như Lâm Đại Địch tư thế. Theo lý hắn đối ngân dược lôi bằng nội đan sẽ không khẩn trương như vậy thứ này với hắn mà nói thực tế quá quen thuộc đều đã cùng hắn hòa thành một thể nhưng có một chút tiêu phàm lại không có quên nếu như trong bình ngọc thật là còn lại kia nửa viên ngân dược lôi bằng nội đan lời nói cùng trong cơ thể hắn nửa viên là có khác biệt cái này nửa viên nội đan cũng không có bị vô cực thiên tôn đặc biệt từng tế luyện nửa viên hoàn toàn giã hóa ngân dược lôi bằng nội đan uy lực đến cùng lớn bao nhiêu ai đều không thể dự báo cẩn thận một điểm tuyệt đối không hỏng chỗ nhưng mà sự thật chứng minh có đôi khi coi như đã rất cẩn thận rất cẩn thận lại như trước vẫn là không đủ rất không đủ khi kia cỗ huyết khí phóng lên tận trời thời điểm tiêu phàm trong lòng đã ẩn ẩn cảm giác ra không ổn cảm thấy cần thiết tiến một bước tăng cường cái này tiểu không gian cấm chế chi lực để phòng vạn nhất nhưng tiêu phàm còn đến không kịp có hành động một đầu ngân dược đại bằng hư ảnh liền đã từ cổ dài trong bình ngọc phóng lên tận trời cứ việc cái này hư ảnh cũng không quá lớn dương cánh chỉ có mấy xích cùng phổ thông diều hâu tương đối cũng còn thì nhỏ hơn nhiều thế nhưng là kia ngang ngược khí thức bá đạo lại lộ rõ ngân dược lôi bằng thực chất bên trong đầu ngang ngược cùng bá đạo đã từng khiến tiêu phàm hết sức nhức đầu hoa rất nhiều thời giờ cùng tinh lực hao phí đại lượng linh đan diệu dược mới rốt cục một chút xíu đem cái này ngang ngược cùng bá đạo chi khí từ trong cơ thể của hắn loại trừ ra ngoài dần dần đem nội đan cùng thân thể hòa làm một thể đầu này ngân dược lôi bằng hư ảnh tựa như sống tới huyết hồng hai mắt phung mạch từ chúng nữ trên mặt phút qua liền nắm chặt tiêu phàm bỗng nhiên hai cánh chấn động ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ huyết dài tiêu vô cực ngay sau đó lôi bằng hư ảnh một tiếng kinh thiên động địa gào thét gắt gao tiếp cận tiêu phàm trong mắt như muốn phun ra máu tươi đến phẫn nộ trong lòng cùng oán hận có thể nghĩ mọi người giật nảy mình thực tế cái này hư ảnh quá rất thật quả thực tựa như là một đầu chân chính ngân dược lôi bằng tái sinh trong lòng mỗi người đều không hiểu dâng lên một cỗ vẻ sợ hãi cái này nhưng là chân chính trời sinh thánh linh là tất cả mọi người nhất định phải ngưỡng vọng vô thượng đại năng mà lại ngân dực lôi bằng cùng vô cực thiên tôn thậm chí toàn bộ vô cực môn đều thù sâu như biển lúc trước bản thể của hắn chính là vẫn là tại vô cực thiên tôn thủ hạ bây giờ số vạn năm trôi qua vô cực thiên tôn sớm đã phi thăng tiên giới mà tiêu phàm lại muốn đối mặt một đầu phẫn nộ trời sinh thánh linh cứ việc chỉ là một cái hư ảnh, tiêu phàm cũng gắt gao tiếp cận lôi bằng hư ảnh, đề phòng đến 12 phân, thanh kim sắc quang mang lấp lánh, phải rồng giáp đã sớm đem hắn toàn thân trên dưới đều bao vây lại. Chỉ lộ ra con mắt cái mũi cùng miệng, Âu Dương Minh Nguyệt khoát tay, lôi quang tháp nổi lên, ngân hồ lập loè, xinh đẹp khắp khuôn mặt là cảnh giác đề phòng chi ý, thiên diệu tiên tử thì không chút do dự lộ ra vừa mới đạt được kim sắc đao bàn, hắc lần meo một tiếng, lăn khỏi chỗ, hóa thành một đầu cao vài trượng màu đen mãnh thú, trên trán một túm bộ lông màu bạc, lập lòe tỏa sáng. Đây mới là hắc lân mạnh nhất hình thái chiến đấu, ngân dực lôi bằng hư ảnh lại ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng các nàng một chút, chỉ là tiếp cận tiêu phàm, con mắt đều không nháy mắt một chút. Rất tốt, người mặc dù không phải hắn, lại là hắn hậu nhân. Chốc lát, lôi bằng hư ảnh lại mở miệng, ngữ khí lạnh như băng. Trên người người có hắn ấn ký, đã sớm nghe nói hỗn độn linh thể có ba hồn chuyển thế mà nói, xem ra ngươi chính là hắn tại cái này cùng giao diện chuyển thế chi thân rất tốt rất tốt không uổng công ta tại cái này tối tăm không mặt trời thế giới bên trong khổ cùng nhiều năm như vậy rốt cục để ta đợi đến một ngày này tiêu vô cực ta muốn giết chết ngươi chuyển thế chi thân ta muốn tiêu diệt ngươi vô cực truyền thừa cả nhà để ngươi đồ tử đồ tôn bị chết sạch mới có thể giải mối hận trong lòng ta mới có thể triệt tiêu ta cái này mấy chục ngàn năm hắc ám thế giới khổ sở lôi bằng hư ảnh cắn răng nghiến lợi nói một cái hư ảnh mà thôi, lại làm cho người thanh thanh sở sở nghe tới răng mài đến lạc lạc rung động thanh âm, nghe là như vậy khiếp người. Các hạ năm đó không phải vô cực thiên tôn đối thủ, hôm nay cũng đừng hòng tại ta chỗ này chiếm được nửa phân tiện nghi. Tiêu phàm không thối lui chút nào, gắt gao cùng lôi bằng hư ảnh đối mặt, từ đầu đến cuối, không có nháy qua một chút con mắt. Thật sao, tiểu tặc, người quá cuồng ngạo, liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì là trời sinh thánh linh thủ đoạn lôi bằng hư ảnh khinh miệt một tỏa ra bốn phía, huyết hồng ánh mắt lộ ra cực kỳ rõ ràng mỉa mai chi ý. Không gian cấm chế, kia đại khái chính là người tiểu tạc này mạnh nhất thần thông. Hắc hắc, hắc hắc hắc, lôi bằng hư ảnh cười lạnh liên tục, trong giọng nói khinh thường, cho dù ai đều có thể nghe được rõ ràng. Tiêu phàm sầm mặt lại, hai tay mười ngón luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh vào đến càn khôn đỉnh bên trong, liền muốn lần nữa kích phát bảo đỉnh uy năng, tiến một bước ra cố không gian cấm chế chi lực, lôi bằng hư ảnh lại ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, bay thẳng cửu thiên chi thượng. Mặc dù bọn hắn bây giờ thân ở trong mật thất, lôi bằng hư ảnh càng là bị giam cầm ở một chỗ cực tiểu nhân không gian bên trong, cho người cảm giác lại là chân chính bay lượn tại vô cùng vô tận thương khung chi đỉnh, kia cỗ bế nghế cửu thiên thập địa bá khí, phồng lên mà ra. Sau đó, lôi bằng hư ảnh bỗng nhiên hai cánh khẽ vỗ, lập tức phong vân biến sắc, một cỗ cường đại tuyệt luân gió lốc, bỗng nhiên tại thương khung chi đỉnh càn quét mà lên, Đảo mắt hóa thành vô tận phong nhận, hướng về phía trước cuồn cuộn mà tới. Mỗi một cỗ phong nhận lực lượng đều khủng bố vô so, đủ để đem ngăn cản tại bọn chúng phía trước bất kỳ vật gì cắt thành mảnh vỡ. Tiêu Phàm, Âu Dương Minh Nguyệt, Thiên Diệu Tiên Tử đã từng đều trải qua thất dạ giới cuồng phong biển, nguyên lai tưởng rằng cuồng phong lực đến hết sạch vậy, miệt lấy thêm vậy, ai ngờ cùng trước mắt cái này đầy trời phong nhận tương đối mà nói, quả thực chẳng đáng là gì. Ngân dược lôi bằng không hổ là trời sinh phong lôi hai thuộc tính yêu linh chỉ là nửa viên nội đan huyễn hóa mà thành hư ảnh, đã đem phong linh chi lực, phát huy đến trình độ như vậy. Tiêu phàm tỉ mỉ cấu trúc mà thành cấm chế không gian, tại cái này có cuồng phong chi lực trước mặt, cơ hồ tựa như là giấy đâm đồng dạng, không có nửa phân kháng cự chi lực. Phong nhận khắp nơi, xoẹt một tiếng, cấm chế không gian nháy mắt vỡ nát, như vậy tiêu tán thành vô hình. Vô tận phong nhận, vô thiên cái địa sát tướng tới. Âu Dương Minh Nguyệt, thiên diệu tiên tử sắc mặt đều thay đổi, hắc lân trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi các nàng không phải sợ hãi cái này đầy trời phong nhận mà là chợt phát hiện mình căn bản là bất lực đừng bảo là đối kháng liên tục né tránh chi lực đều không có mật thất không gian cứ như vậy lớn phong nhận trong nháy mắt liền có thể đem trong mật thất hết thảy đều càn quét mà qua cắt thành một chỗ mảnh vỡ đang đứng ở công kích khu vực trung tâm nhất tiêu phàm các nàng căn bản liền không giúp được hắn tiêu phàm mình cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào cho đến lúc này, hắn mới biết được, vì cái gì lôi bằng hư ảnh đối với hắn chẳng thèm ngó tới song phương hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Trước mắt ngân rực lôi bằng, cứ việc chỉ là từ nửa viên nội đan ngưng kết mà ra một cái hư ảnh, lại mang theo một chút thánh linh chi lực, mặc dù chỉ là rất ít một chút xíu, lại cũng tuyệt không phải bọn hắn dưới mắt cảnh giới có thể kháng cự được. Thật giống như một giọt lôi bằng chi huyết, liền có thể triệt để kích phát tiêu phàm tất cả tiềm lực. Đây chính là sự tranh lệch giữa bọn họ. Ngay tại vô tận phong nhận sắp càn quét mà qua lúc, lại một tiếng thanh thúy kêu to thanh âm, thẳng trên chín tầng trời. Bên kia ngân rực lôi bằng hư ảnh, bỗng nhiên từ tiêu phàm thể nội bay múa mà ra, đồng dạng thẳng tới bầu trời, đồng dạng hai cánh khẽ vỗ, đầy trời phong nhận phồng lên mà ra, đồng dạng phô thiên cái địa nghinh kích đi lên. Nhìn qua không gì không phá hai cỗ phong nhận hung hăng đụng vào nhau, lập tức chôn vùi, vô thanh vô tức, cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đồ hỗn trướng, người điên rồi sao? huyết hồng lôi bằng hư ảnh giận tím mặt, phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm tối hậu quan đầu, thất bại trong gang tắc, bị mình một cái khác hóa thân hỏng chuyện tốt, quả thực có thể đem người sống sờ sờ tức chết. Từ tiêu phàm thể nội diễn sinh mà ra ngân rực lôi bằng hư ảnh, lại bình tĩnh cực kỳ, hai cánh khẽ vỗ, liền không chút do so dự hướng về phía trước đánh tới, rất có muốn đem đối thủ triệt để xé nát tư thế. Hảo hảo, đến hay lắm, ta ngược lại muốn xem xem người cái này phản đồ, đến cùng bị tiêu vô cực chỉnh lý thành bộ dáng gì xem ra ngươi cùng tiểu tạc này đã hòa làm một thể rất tốt vậy liền ngay cả ngươi một khối ăn triệt để xử lý tiểu tạc này huyết hồng lôi bằng hư ảnh đầu tiên là giận dữ lập tức lại lại đại hỉ hai cánh chấn động không tránh không né chính diện nghiên kích đi lên mới vừa từ phong ấn hơn mấy vạn năm vô tận hắc ám thế giới lao ra liền đụng phải mình bản tôn mặt khác nửa viên nội đan kỳ thật nói đến vận khí thật đúng là rất tốt bằng không vẻn vẹn chỉ bằng một bình nhỏ bản tôn chân huyết nhưng trèo trống không được quá lâu đến lúc đó chính là hồn phi phách tán hạ tràng. Xem ra, năm đó tự bạo thời điểm, thần không biết quỷ không hay đem một sợi phân hồn giấu ở nửa viên trong nội đan, hay là có tác dụng. Mấy vạn năm trôi qua, thế mà để hắn đợi đến cái này 10 ngàn có một cơ hội tuyệt hảo. Cùng mình một nửa khác hợp hai là một, thuận tiện cướp đoạt cái này vô cực môn tiểu tặc nhục thân, nói không chừng một ngày kia, còn có hy vọng một lần nữa ngưng tụ thánh linh thân thể, lại về huyền linh thượng giới, xương tôn xương tổ, uy phong một thế. Ngay lúc này, Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, một đoàn mây xám từ linh thú điểm bên trong bay múa mà ra, đảo mắt liền hóa thành mập trắng mập tiểu niếp, trong ngực ôm cửu âm bạch cốt điểm, đứng tại Tiêu Phàm trên đầu vai, nhìn chung quanh, lập tức đem lực chú ý khóa chặt tại huyết hồng lôi bằng hư ảnh trên thân. Lập tức be be kêu to không thôi, trong giọng nói lại là hưng phấn lại là e ngại. Quỷ Linh chính đang cùng mình một nửa khác làm quyết tử đấu tranh huyết hồng hư ảnh, bỗng dưng nhìn thấy oán linh, không khỏi giật nảy cả mình, kêu lên. Theo lý, Ngân dược lôi bằng thần hồn chi lực, xa sau kim bằng tôn giả thần hồn chi lực càng thêm cường đại, cái trước là chân chính trưởng thành thánh linh, cái sau lại chỉ là thánh linh một cái không quan trọng gì hóa thân, giữa lẫn nhau tu vi cảnh giới, tranh lệch không thể tính theo lẽ thường. Nhưng mà, kim bằng tôn giả là một cái hoàn chỉnh nguyên thần, mà ngân dược lôi bằng hư ảnh lại chỉ là một đạo tàn hồn, trong lúc này khác nhau, lại 10 điểm to lớn. Ngân dược lôi bằng cũng không phải là dự đoán ngưu đồ, muốn đem thần hồn chi lực phân ra một bộ phân, tiến vào trong nội đan phong tồn, nếu nói như vậy, thần hồn chi lực cường đại, tuyệt đối không thể coi thường. Mà là tại tự bạo thân thể nháy mắt, vội vã đem nguyên thần phân liệt, phân ra một đạo tàn hồn, chui vào bên trong đan, thậm chí còn chỉ là non nửa khỏa nội đan. Kể từ đó, đạo này tàn hồn lực lượng cũng liền rất có hạn. Dù là như thế, oán linh y nguyên có chút vẻ sợ hãi. Dù sao trưởng thành thánh linh thần hồn chi lực, dù coi như tại huyền linh thượng giới, cũng đã là lực lượng cường đại nhất, quỷ linh vẫn còn khi còn bé, chưa hề đối mặt qua cao như thế đẳng cấp lực lượng thần hồn, hưng phấn khẩn trương chính là đương nhiên. Bất quá khẩn trương thì khẩn trương, oán linh hay là không chút do so dự, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đoàn lớn gần mẫu mây xám, mây xám bên trong, một đầu ngũ trảo cốt long dương nhanh múa vuốt, như ẩn như hiện, ngửa đầu phát ra trầm thấp tiếng long ngâm, hướng về huyết sắc lôi bằng hư ảnh thẳng bổ nhào qua. Nhiệt xúc, mơ tưởng đạt được, huyết sắc lôi bằng hư ảnh vừa sợ vừa giận, gào thét một tiếng, bỗng dưng hai cánh vừa thu lại, hóa thành một viên tàn khuyết không đầy đủ màu nâu đen viên cầu, toàn thân huyết quang lượn lờ, như thiểm điện hướng tiêu phàm kích xạ mà tới. Tiêu phàm kinh hãi, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn thi triển thuấn di thuật mau né đi, bất đắc dĩ màu nâu đen viên cầu thế tới thực tế quá nhanh, tiêu phàm phản ứng lại thần tốc, động tác lại nhanh nhẹn. Cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem không trọn vẹn lôi bằng nội đan bay vụt mà đến, trong chấp nhoáng đột phá hết thảy bình chướng, trực tiếp bắn tiến vào đan điền của hắn khí hải. Vậy rồng giáp đối này vậy mà hoàn toàn không có phản ứng, ngay cả một điểm phòng bị chi lực đều không có. Mặc dù ly giao cùng kim giao vương tại hạ cùng giao diện đều tính là không tầm thường cao giai động vật biển, tại trưởng thành thánh linh trong mắt. Lại chẳng phải là cái gì, tiêu phàm như gặp phải trọng kích, qua to một tiếng, thất tha thất thiểu lui về sau bảy tám bước, vẫn như cũ không vững vàng thân thể, một phát ngã ngồi, chỉ cảm thấy đan điền khí hải bên trong rời sông lấp biển, có vô số thanh đao nhỏ tại điên cuồng toàn đâm. Quả nhiên là đau thấu tim gan, từ khi tiêu phàm tu luyện một chút thể chi thuật đến nay, còn chưa hề trải qua dạng này cực độ đau đớn. Kia lôi bằng tàn hồn rõ ràng không nghĩ bên ngoài ở giữa cùng oán linh chiến đấu, vọt thẳng tiến vào tiêu phàm thể nội. Ngược lại muốn xem xem ngươi có dám hay không để quỷ linh cũng tiến vào thần trí của mình trong biển. Bên kia lôi bằng hư ảnh ngửa mặt lên trời huyết dài một tiếng, hai cánh mở ra, cũng hướng về tiêu phàm vội vàng sông đến khoảnh khắc liền không thấy bóng dáng. A, à, tiêu phàm lần nữa kêu to, vừa mới tích xúc một điểm lực lượng, muốn đứng dậy, lại là một phát ngã ngồi. Cái chán đại hán cuồn cuộn mà xuống, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Ngay cả nửa điểm huyết sắc cũng vô, răng cắn chặt miệng môi dưới, toàn thân đều không ngừng run rẩy. Tiêu phàm, ba nữ nhân đều quá sợ hãi, nhao nhao hướng đem tới. Âu Dương Minh Nguyệt không nói hai lời, cổ tay khẽ đảo, liền đưa tay dán tại tiêu phàm phía sau lưng tâm du trên huyệt, một cỗ cường đại chân nguyên trực thấu mà vào, tưởng muốn giúp tiêu phàm một chút sức lực, đối kháng ngân dực lôi bằng chi lực. Thiên diệu tiên tử cùng hắc lân đều khẩn trương nhìn qua nàng, các nàng lúc đầu cũng nghĩ muốn xuất thủ tương trợ, đến cùng hay là Âu Dương Minh Nguyệt tu vi cao hơn, động tác càng nhanh nhẹn một chút. Ngay sau đó, Âu Dương Minh Nguyệt duyên dáng gọi to một tiếng, như là gặp xét đánh, thân thể chấn động, về sau ngã bay mà ra, trùng điệp đâm vào mật thất trên vách tường, một tia máu tươi, từ khóe miệng nàng chậm rãi chảy ra, Sinh xắn mặt đỏ thắm gò má, cũng nháy mắt trở nên tái nhợt. Thiên diệu tiên tử cắn răng một cái, liền muốn hành động. Không nhưng, Âu Dương Minh Nguyệt nỗ lực quát, miệng hơi mở, một cỗ huyết tiến phun ra ngoài. Trong cơ thể hắn hai viên nội đan ngay tại tranh đấu lẫn nhau, lẫn nhau dung hợp, lực lượng quá cường đại, căn bản không phải là chúng ta có thể kháng cự được Âu Dương Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, đem đến bên miệng một ngụm máu tươi cưỡng ép ép, ép xuống, thở hào hển nói. Thiên diệu tiên tử sắc mặt trở nên rất khó coi. Âu Dương Minh Nguyệt cảnh giới cao hơn nàng, ngộ linh kỳ tu sĩ còn như vậy không chịu nổi một kích, nàng càng thêm gánh không được. Hắc Lân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy, lo lắng xuông không có cách nào. Cho Vân Phi trở về, hóa thân thành tiểu niếp bộ dáng, ngẹo đầu, không ngừng quan sát toàn thân phát run tiêu phàm, tựa hồ có chút do dự, đến cùng nên làm thế nào mới tốt. Oán Linh, người nhanh đi hỗ trợ, chỉ có người có thể giúp được một tay. Hắc Lân trong đầu Linh quang lóe lên, gấp vội kêu lên. Oán linh be be kêu lên một tiếng, thân thể nhoáng một cái, lại hóa thành một đoàn mây xám, bổ nhau mà trước, đem tiêu phàm cả người đều bao khỏa trong đó. Thiên diệu tiên tử kinh hãi, vội vàng kêu lên, hắc lân, đây là làm cái gì, lúc này, nhưng người triệu không thể lại cho tiêu phàm thêm phiền. Hắc lân bận biểu tức an ủi nàng nói, tiên tử tỉ tỉ, không cần khẩn trương, oán linh cùng tiêu phàm đã sớm tâm thần tương thông, bọn hắn là một thể, oán linh chắc chắn sẽ không tổn thương tiêu phàm, Yên tâm tốt trước hết nhất thời điểm, Hắc Lân vẫn luôn là gọi Tiêu Phàm chủ nhân, không biết từ chừng nào thì bắt đầu, Hắc Lân liền đổi xưng hô, trực tiếp gọi Tiêu Phàm danh tự, ngẫu nhiên cũng sẽ kêu một tiếng chủ nhân, dù sao theo nàng ý tứ, muốn kêu thế nào thì kêu, Tiêu Phàm xưa nay không so đo. Cái này vừa nói chuyện, mây xám đã không thấy bóng dáng, rót vào đến Tiêu Phàm thể nội đi. Tiêu Phàm miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, nháy mắt liền ướt đẫm quần áo, lại hai tay bấm quyết cố gắng điều hòa hô hấp. Mặc dù hắn cũng biết, làm như vậy ý nghĩa không lớn, nhưng dù sao cũng tốt hơn nằm trên mặt đất, cuộn thành một đoàn run lẩy bẩy. Như thế thực tế mất thể diện, ba nữ nhân đều chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy, ai cũng không có cách nào nhúng tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiêu phàm sắc mặt, dần dần hơi có chuyển biến tốt đẹp, trên trán mồ hôi cũng hơi có ngừng, hô hấp dần dần điều hòa một chút, tam nữ liếc nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Không thể nghi ngờ, tình hình ngay tại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Cũng không biết bao nhiêu thời gian quá khứ, tiêu phàm hô hấp sốt cuộc hồi phục bình thường, cái chán mồ hôi cũng hoàn toàn ngừng, thân thể cũng không còn run rẩy. Tam nữ không khỏi thở vào một hơi, lúc này mới phát hiện, riêng phần mình đều bị đổ mồ hôi thẩm thấu quần áo. Hô, tiêu phàm rốt cuộc chậm rãi mở mắt, thế nào, Hắc Lân lập tức không kịp chờ đợi hỏi, mặt mũi tràn đầy ân cần. Tiêu phàm mỉm cười, nói, thắng, Âu Dương Minh Nguyệt cùng thiên diệu tiên tử sắc mặt lập tức liền trầm tĩnh lại, khẽ gật đầu một cái. Hắc lân lại truy hỏi kỹ càng sự việc, cái gì gọi là thắng A, nói rõ một chút thôi, người không biết chúng ta vừa rồi lo lắng nhiều A. Nói, liền mân mê đỏ trói miệng nhỏ, tựa hồ đối với tiêu phàm dạng này bình thản thái độ có chút bất mãn. Tiêu phàm cười cười, nói, thắng chính là thắng, hai viên nội đan đã hợp hai là một, dưới mắt đều ngoan ngoãn đợi tại đan điền khí hải của ta bên trong đâu, về phần ngân dược lôi bằng kia một sợi tàn hồn đã bị muội muội thu thập sạch sẽ tiểu nha đầu ngay tại sột soạt sột soạt ngủ ngon đâu mặc dù chỉ là một sợi tàn hồn oán linh cũng đã cạn kiệt toàn lực một trận đánh xuống thực tế hao phí tinh lực quá nhiều cần muốn nghỉ ngơi thật tốt mà lại trưởng thành thánh linh tàn hồn dạng này thập toàn vật đại bổ thôn vệ xuống dưới cũng cần một thời gian thật dài mới có thể chậm rãi tiêu hóa tin tưởng oán linh sẽ từ đó được ích lợi không nhỏ ngân dược lôi bằng phân hồn bị tiêu diệt còn lại nửa viên nội đan lập tức liền thành vật vô chủ. Dù là như thế, nguyên vốn cũng không có thể bị người hạ giới thôn phệ, nếu không nhất định sẽ bảo thể mà chết. Ẩn chứa lực lượng thực tế quá cường đại, tuyệt không phải người hạ giới nhục thân có thể thừa nhận được được. Cũng may tiêu phàm thể nội đã có nửa viên tiếp cận hoàn toàn luyện hóa nội đan, lúc này mới có thể đem mặt khác nửa viên nội đan cũng luyện hóa, hòa làm một thể. Cũng coi là cơ duyên xảo hợp, Âu Dương Minh Nguyệt lập tức lại có chút nhăn đầu lông mày, nhìn từ trên xuống dưới tiêu phàm. Thấp giọng nói, Tiêu Phàm, người cảm thấy tình hình này đúng không? Ta thế nào cảm giác? Người một điểm biến hóa đều không có, một điểm biến hóa đều không có, đúng là có chút không lớn bình thường. Theo lý, lôi bằng nội đan hợp hai là một, hẳn là bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Cứ như vậy vô thanh vô tức thôn về hết nửa viên nội đan, cứ như vậy vô thanh vô tức hợp hai là một, liền không có một chút biến hóa. Nhưng năng lực lượng quá mức cường đại, cần một chút xíu chậm rãi luyện hóa đi. Tiêu Phàm nói, bất quá ngữ khí cũng có chút không nhất định. Mặc dù nội đan đã ở trong cơ thể hắn mọc dễ, nhưng có chút tình huống, chính hắn thật đúng là làm không rõ ràng. Một lời chưa tất, bỗng nhiên thân thể chấn động, một cỗ cường đại đến tột đỉnh khí tức, bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, tam nữ chưa lấy lại tinh thần, liền đã nhao nhao kêu rên lên tiếng, bị cái này cỗ cường đại đến cực điểm khí tức đánh chúng bay ngược ra ngoài, trọn vẹn bay ra mấy trượng xa, mới miễn cưỡng đứng vững. Vội vàng hướng nhìn đằng trước đi, chỉ thấy tiêu phàm mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, thậm chí ngay cả hai mắt ở giữa đều tràn đầy huyết sắc, tam nữ đều rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể hắn tựa hồ cất giấu một đầu mãnh thú, muốn phá thể mà ra. Kia nửa viên không có bị vô cực thiên tôn đặc biệt luyện chế qua ngân rực lôi bằng nội đan, cuối cùng vẫn là không dễ dàng như vậy liền bị luyện hóa. Cường đại vô song thánh linh chi lực, triệt để bạo phát ra. Tiêu phàm, Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt đại biến, bạo thể, trong nháy mắt, nàng liền thật sự từ tiêu phàm trên thân cảm nhận được bạo thể nguy hiểm. Cái này có cự lực, nếu như không có một đường vết rách tiết ra, tiêu phàm thân thể là vô luận như thế nào đều không chịu nổi. Dù là hắn tu luyện cường đại hơn nữa luyện thể thuật, đều vô sự vô bổ. Tiêu phàm bỗng nhiên duỗi tay ra, một cỗ cường đại lực đạo phát ra, gác ở trên giá gỗ kia trương thiên bằng chi cung, bỗng nhiên bay lên, bay thẳng đến trong tay của hắn, tiêu phàm trái tay nắm chặt, xoay tay phải lại, kim quang lóa mắt, kim bằng tôn giả viên kia bản mệnh lông vũ nổi lên, đảo mắt hóa thành một viên kim sắc vũ tiến, nhận tại trên dây cung. Mở, tiêu phàm chố mắt một tiếng quát lớn, thiên bằng chi cung quang mang lấp lánh, chi chi dây cung trấn hưởng thanh bên trong, bị kéo cái trăng tròn. Trong mật thất, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, vô tận thiên địa linh khí cùng không gian chi lực, đều hướng kim sắc vũ tiến bên trên tụ đến, trong chốc lát, kim sắc vũ tiến tiến trên đầu, kim quang lóa mắt, đoạt người tâm phách. Đây là một cỗ cường đại đến đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng. Tiêu phàm thể nội lực lượng hủy diệt, đều tại trong khoảnh khắc bị chuyển rời đến vũ tiến bên trong. Lấy thiên bằng chi lực thúc đẩy thiên bằng chi cung, chính lúc đó vậy. Audio điện tử võ tấn bền. Đều đến bên cạnh ta đến, nhanh, ta liền muốn khống chế không nổi. Tiêu phàm hai tay cầm cung cài tên, vội vã nói. Âu Dương Minh Nguyệt, thiên diệu tiên tử cùng hắc Lân không cần suy nghĩ, thân thể nhoáng một cái, liền đến tiêu phàm bên người, còn chưa kịp mở miệng hỏi, tiêu phàm phải nhẹ buông tay, kim sắc vô tiến siêu một tiếng, hướng lên kích bắn đi, những nơi đi qua, không gian chi lực cuồn cuộn, chỗ này mật thất lâm thời cấu trúc không gian cấm chế, lập tức bị phá tan thành từng mảnh, ngay cả nửa điểm kháng cự chi lực đều không có. Phong nhận như đao, biện tránh lôi minh, ngày này bằng chi cung, lấy ngân dược lôi bằng gân cốt làm chủ thể luyện chế mà thành trộn lẫn kim xí đại bằng cùng cái khác mấy loại trời giống chim thánh linh vật liệu phong lôi hai thuộc tính không phải thường minh hiền, kim sắc vũ tiến thì là lấy kim bằng tôn giả bản mệnh lông vũ hóa thành, có thập phần cường đại xé rách hư không uy lực. Vũ khí chỉ, đánh đầu thắng đó, một tiến bắn ra về sau, tiêu phàm ngay cả nửa phân do dự đều không có, nhấc tay vừa nhấc, thiên bằng chi cung nhanh chóng co lại nhỏ, bị thu tiến vào kim sắc chữ vật vòng tay bên trong, năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh vào đến càn khôn đỉnh bên trong, trừ hào quang màu đỏ đại phóng, hỗn độn đồ án từng vòng từng vòng bay múa mà ra, tiếng ông ông đại tác, ngay sau đó, cả tòa an hồn mật thất liền kịch liệt đung đưa. Hắc lân trên mặt lập tức lộ ra cảm giác hưng phấn. Tiêu phàm đây là dự định muốn đem tòa này mật thất toàn bộ thu tiến vào càn khôn đỉnh bên trong. Đem dạng này không gian trí bảo xem như chữ vật vòng tay sử dụng, cũng thua thiệt tiêu chân nhân nghĩ ra. Bất quá trừ càn khôn đỉnh, cũng xác thực không có những biện pháp khác đem tòa này an hồn mật thất toàn bộ lấy đi, căn này mật thất, bản thân liền là một kiện cực kỳ hiếm thấy chí bảo thần hồn tu luyện tàu hỏa nhập ma người, tại cái này trong mật thất đợi một đoạn thời gian, hiệu quả trị liệu tuyệt đối hiệu quả nhanh chóng. Nhưng cả gian mật thất xoay tròn lấy, dần dần co lại nhỏ, hướng giữa không trung trừ vòng xoáy màu đỏ bên trong lượn vòng mà đi lúc. Trên trời cao, bỗng nhiên vang lên ầm ầm tiếng vang, mọi người liên tục không ngừng ngẩng lên đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ bầu trời đều lộn xộn, kim bằng tôn giả nhọc lòng cấu trúc không gian bình chướng, nháy mắt bị kim sắc phố tiến chỗ mang theo lực lượng hủy diệt triệt để phá hủy bị xé thành mảnh nhỏ, ầm vang một tiếng nổ tung. Vô tận không gian loạn lưu hội tụ vào một chỗ, khoảnh khắc liền hình thành mấy đạo cỡ nhỏ không gian phong bạo, dây dưa cùng nhau, hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Mà nơi đây thiên địa linh khí cũng loạn cả một đoàn, tại vô tận phong nhận cùng lôi điện bên trong không ngừng lăn lộn. Đều loạn thành một bầy hỏng bét, có thể khẳng định là chẳng những cái này lâm thời cấu trúc không gian bắt đầu đổ sụp. Ngay cả đã tương đối ổn định không gian chi lực, cũng bị một tiếng này triệt để quấy động có trời mới biết tiếp xuống nơi này sẽ phát sinh cái gì. Có lẽ toàn bộ mê hồn đảo không gian hoàn cảnh đều sẽ triệt để sụp đổ, sau ngàn năm trước càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Trong nháy mắt, vài luồng không gian loạn lưu liền đến phụ cận. Tiêu phàm lại đã hoàn toàn chấn định lại, trong cơ thể hắn không ngừng bành trướng, cơ hồ liền muốn bạo tạc to lớn cự lực, đã bị thiên bằng chi cung hấp thu không còn, theo kim sắc vô tiến bay bắn đi ra, cơ hồ là nháy mắt. Hạo nhiên chính khí lưu chuyển toàn thân, tiêu phàm đã khống chế lại thể nội rối loạn không chịu nổi chân nguyên pháp lực. Bắt đầu điều khiển càn khôn đỉnh, không chút hoang mang tại bốn bên người thân bày ra không gian bình chướng. Cùng hơn trăm năm trước thái điều tương đối, tiêu phàm tại không gian chi thuật bên trên tạo nghệ, sớm đã không phải ngô hạ am mông. Lại sẽ không nhìn thấy không gian phong bạo liền luống cuống tay chân, không biết làm sao. Chỉ cần không phải loại kia cường hãn đến biến thái không gian phong bạo, tiêu phàm đều có thể ứng phó được. Rất nhanh, không gian phòng bạo liền đem bốn người bọn họ bao vây lại, xoay tròn lấy hướng vô tận hư giữa không trung càn quét mà đi. Sau mấy tháng, Tiêu Phàm bọn người ở tại Tuyết vực cao nguyên miếu cổ hiện thân mà ra. Tòa kia nguyên bản thờ phụng lôi chấn tử điêu khắc dưới mặt đất điện đường, đã sớm bị người bắt đầu phong tỏa, có một tiểu đội kim bằng người ở đây trông coi. Bất quá những này kim bằng người tu vi đều rất dưới mặt đất, cao nhất cũng bất quá là một tên trúc cơ trung kỳ đệ tử cấp thấp, nó dư đại đa số đều là luyện khí kỳ thái điểu. Khu vực này đã bị người tu chân tiếp quản, xung quanh cự đại linh mạch, đang toàn lực khai thác, hướng kim bằng người cung phụng linh thạch. Bởi vì không rõ ràng lắm cái không gian này pháp trận đến cùng thông hướng phương nào, chủ trì việc này kim bằng trưởng lão liền để người ở đây phòng thủ, phát hiện dị thường tùy thời bẩm báo. Về phần kim bằng lão tổ cùng nam tử trung niên hai người hành tung, cái khác kim bằng tộc nhân tự nhiên ai cũng không rõ ràng. Tìm kiếm kim sĩ đại bằng nội đan đại sự như vậy, tự nhiên vẫn là phải tận lực điệu thấp, người biết càng ít càng tốt cho dù là bản tộc vãn bối cũng không ngoại lệ đương nhiên nếu như bọn hắn biết kim bằng lão tổ đã vẫn lạc chỉ sợ lập tức liền sẽ cả tộc chấn động thậm chí sẽ trong đêm rút về huyền ta giới đi bất quá tin tức này sớm muộn là muốn không bưng biết được liên tiếp mất đi hai vị đỉnh tiêm cao thủ kim bằng tộc tại huyền ta giới đại tộc địa vị chỉ sợ là không gánh nổi mắt thấy tiêu phàm bọn người bỗng nhiên xuất hiện đem cái này một tiểu đội kim bằng người giật mình kêu lên người nào dám lén xông vào cấm địa tất cả đứng lại cho ta, ai nha, lập tức loạn cả một đoàn, ngay sau đó, liền phát ra cực kỳ chỉnh tề vạch một tiếng kinh hô, lại về sau, đại điện liền triệt để yên tĩnh, nửa điểm tạp âm đều nghe không được. Thiên diệu tiên tử nhẹ nhàng lắc một cái ống tay áo, tất cả kim bằng người đều loạn thất bát tao ngã văng ra ngoài, còn không có địa, đã toàn bộ ngất xỉu, chưa được mấy canh giờ, bọn hắn là vẫn chưa tỉnh lại. Cũng may cùng tiêu chân nhân đồng hành, thiên diệu tiên tử hạ thủ cũng có phân tắc, không có tiện tay lấy tính mạng bọn họ những này đệ tử cấp thấp, đánh tới ích lợi gì. Rất nhanh, bốn người liền bay lên không chung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới cực kỳ bận rộn khu mỏ quạc, như nước chảy biển người, oanh minh rung động máy móc. Dạng này khai thác linh thạch cảnh tượng, cũng muốn trên địa cầu mới có thể nhìn thấy. Tại Nam Châu Đại Lục, mặc dù cũng không ít tu chân tông môn sai khiến phạm nhân khai thác linh thạch, nhưng lại không gặp được ẩm ẩm rung động cơ giới hạng nặng, kia là thuần nhân công thao tác, tương đối mà nói, trên địa cầu làm việc hình thức hay là càng trước tiến vào chút, hiệu suất cũng càng cao. Hắc Lân nhăn đầu lông mày, có chút không vui nói: "Đem những này kim bằng người đều đuổi đi, ở đây khai thác chúng ta linh thạch." Không hề nghi ngờ, Hắc Lân đối với mình người địa cầu thân phận 10 điểm tán đồng, lại có thể có người đến nhà mình bên trong giật đồ, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tiêu Phàm lắc đầu, nói: "Được rồi, đây không phải đơn thuần đem kim bằng người đuổi đi liền có thể giải quyết vấn đề." huyền ta giới bây giờ còn chưa có toàn diện hướng trung thổ giới tiến công, tại chúng ta không có chuẩn bị sẵn sàng trước đó, tốt nhất là không muốn đem bọn hắn chọc giận, nếu không bị tàn phá bởi chiến tranh, không biết muốn đánh tới khi nào địa cầu bản thân tu chân lực lượng thực tế quá yếu, thậm chí có thể nói ép căn bản không hề mình tu chân lực lượng, hoàn toàn theo dựa vào ngoại lực đến giúp đỡ, không phải kế lâu dài. Dù coi như là mời người viện thủ, từ Nam Châu Đại Lục điều viện binh tới, tiêu phàm cũng hy vọng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề, mà không phải đau đầu y đầu chân đau y chân hắc lân chép miệng không lại nói cái gì loại này đại kế phương châm nàng là không hiểu vừa về tới kinh ngoại ô chỉ thủy xem tiêu phàm lập tức đem mình quan tiến vào trong mật thất đồng thời trịnh trọng kỳ sự bày ra rậm rạp không gian cấm chế mời âu dương minh nguyệt thiên diệu tiên tử cùng hắc lân tại mật thất phụ cận tự mình thủ hộ bày ra như lâm đại địch tư thế tam nữ cũng không biết tiêu phàm muốn làm gì nhưng cũng không có hỏi nhiều bố trí xong không gian cấm chế về sau tiêu phàm lúc này mới thở vào một hơi, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tỏa, trừ màu đỏ càn khôn đỉnh tại trước ngực hắn xoay chậm chậm, phát ra cực kỳ ánh sáng dịu dịu. Tiêu phàm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, uyển như lão tăng nhập định, như vậy không nhúc nhích. Một sợi nguyên thần, sớm đã tiến vào càn khôn đỉnh bên trong, bức tường bên trong một trận gợn nước ba động vặn vẹo, tiêu phàm hiện thân mà ra. Đây là tiêu phàm nguyên thần tiến vào bảo đỉnh cố định cửa ra vào, từ đây có thể trực tiếp thông hướng hậu hoa viên, tiến vào thủy tổ tàng bảo các, tiêu phàm đã rất quen thuộc. Nhưng lần này, tiêu phàm lại muốn bước ra bước chân ngạnh sinh sinh thu hồi lại, phía bên trái bên cạnh nhìn qua, miệng bên trong phát ra nhẹ nhàng kinh a thanh âm. Chỉ thấy nguyên bản chỉnh tề dày đặc viện trên tường, không biết lúc nào, mở một cái nguyệt cửa. Tiêu phàm nhớ được, hắn dĩ vãng lúc đến nơi này, là không có cái này phiến nguyệt cửa, đây là một cái mới mở lỗ hồng. Trước mắt lập tức liền hiện ra cái không gian kia yêu linh tiểu nam hài bộ dáng tiêu phàm vừa về tới chỉ thủy xem liền không kịp chờ đợi bế quan vì chính là không gian này yêu linh đem dạng này một cái cổ quái sinh linh nhốt tại càn khôn đỉnh bên trong cứ việc tiêu phàm đối bản môn trí bảo phi thường tự tin nhận định không gian yêu linh không có khả năng lật lên cái gì gợn sóng đến nhưng vẫn là có chút không yên lòng mấy tháng ở giữa kia tiểu nam hài thế mà lại không có bốc lên quá mức cũng không có khẩn cầu thả hắn ra ngoài cứ như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tiêu phàm thậm chí hoài nghi không gian này yêu linh đã bị càn khôn đỉnh luyện hóa. Khả năng này chẳng những có, mà lại rất lớn. Càn khôn đỉnh chính là không gian trí bảo, hết thảy không gian yêu linh đều sẽ tự nhiên mà vậy bị bảo đỉnh khắc chế. Cố mà một an định lại, tiêu phàm lập tức ngay lập tức tiến vào càn khôn đỉnh, tìm tòi hư thực. Khi hắn nhìn thấy kia phiến nguyệt cửa thời điểm, lập tức liền biết chính mình suy đoán có sai, tiểu nam hài vẫn chưa bị càn khôn đỉnh luyện hóa, kia phiến nguyệt cửa về sau, rõ ràng mang theo không gian yêu linh khí tức. Tiêu phàm hơi trần chờ, lúc này mới dưới chân độn quang khẽ động, hướng na phiến nguyệt cửa phiêu nhiên mà đi. Nguyệt cửa về sau, là một chỗ nho nhỏ vườn hoa, hoa trong viên, trăm hoa đua nở, sắc màu rực rỡ, mùi hương đậm đặc sông vào mũi, khiến người nghe ngóng muốn say. Tiêu phàm thần niệm chi lực quét qua, liền phát hiện những này hoa cỏ cây cối đều là thật sự tồn tại sinh mạng thể, vẫn chưa lấy thần thông huyễn hóa mà ra. Càn khôn đỉnh dạng này không gian trí bảo, bên trong từ thành thiên địa, điểm này, Tiêu Phàm đã sớm biết, cũng tịnh không kinh ngạc. Bất quá, cái này bảo trong đỉnh, hắn tới qua rất nhiều lần, thậm chí còn ở trong đỉnh nghiên cứu qua không gian chi thuật, không gian tạo nghệ cũng càng ngày càng cao, lại từ đầu đến cuối không có mặt khác mở ra một cái thông đạo tới. Tiểu Nam Hải vừa tiến đến, lập tức liền mở ra cái này phiến nguyệt cửa, xem ra ra hỏa này không gian tạo nghệ, thực tế là không phải tầm thường. Tiêu Phàm trong lòng không khỏi ý tò mò nổi lên, ngược lại muốn xem xem vật nhỏ này đến cùng có thể tại càn khôn đỉnh bên trong mân mê ra cái gì cổ quái tới. Cùng không gian kia yêu linh giao thủ qua đi, tiêu phàm đối với hắn lòng cảnh giác ngược lại là tiêu trừ không ít, cùng oán linh đồng dạng, tiểu gia hỏa không giống như là quá cáo giả. Vườn hoa không lớn, tiêu phàm rất nhanh liền tại vườn hoa bên trong dạo qua một vòng, nhưng không có phát hiện tiểu nam hải tung tích. Bất quá tiêu phàm chỉ suy nghĩ một chút, ngay tại vườn hoa một bên, tìm được một đầu ẩn nấp rất khá thông đạo, bị một cái đơn giản lại thập phần thích hợp không gian pháp trận che đẩy cửa vào. Cái kia thủ pháp tiêu phàm vừa nhìn liền biết là xuất từ không gian yêu linh chi thủ. Tiêu phàm tiện tay giải trừ che đậy, một đầu rừng rậm đường mòn ra hiện tại hắn trước mắt. Vừa mới đi tiến vào đầu này rừng rậm đường mòn không lâu, tiêu phàm liền thầm kinh hãi. Đại lượng cổ pháp phù văn, thỉnh thoảng từ rừng rậm đường mòn hai bên bay múa mà ra, từ tiêu phàm trước mặt chợt lóe lên, lập tức lại biến mất ở trong hư không. Tiêu phàm lập tức cảm ứng được, những phù văn này đều đều là càn khôn đỉnh trên nội bích khắc họa, Tiêu Phàm dĩ vãng đến trong đỉnh đến lĩnh ngộ không gian thần thông, chủ yếu chính là nghiên cứu những phù văn này. Nhưng Tiêu Phàm trước kia nghiên cứu phù văn, xa không có có nhiều như vậy, càng không có như thế bay dương linh động. Dù coi như tại Càn Khôn đỉnh nội bộ, những phù văn này cũng không phải là tốt như vậy phát hiện, cần đi qua cẩn thận tìm kiếm, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy hai ba cái. Mà bây giờ, lại không biết có bao nhiêu phù văn, tại trước mắt hắn khinh vũ bay dương đây hết thảy biến hóa tự nhiên đều là không gian yêu linh đưa tới. Tiêu phàm lúc này dừng bước lại, nghĩ phải cẩn thận bắt giữ những cái kia phù văn đến tiến hành nghiên cứu, ai ngờ hắn dừng lại một cái, phù văn liền là biến mất không thấy gì nữa, dừng dậm đường mòn hai bên không còn có phù văn phi vũ mà ra. Tiêu phàm trong lòng hơi động, lại chậm rãi hướng về phía trước. Dưới chân hắn khẽ động, lập tức liền có phù văn phi vũ mà ra, đi tốc độ chạy càng nhanh, phù văn phi vũ tốc độ liền càng nhanh, nhưng cũng càng không dễ dàng bắt giữ. Trải qua nhiều lần mấy lần thí nghiệm, Tiêu Phàm dần dần hiểu được. Mặc dù đi được tương đối chậm thời điểm, phù văn phi vô tốc độ cũng càng chậm, nhưng phù văn chủng loại cũng ít, lật qua lật lại. Chính là mấy cái kia phù văn nhiều lần xuất hiện, tựa hồ là để hắn có đầy đủ thời gian đi chậm rãi lĩnh ngộ những cái kia phù văn bên trong ẩn chứa sâu xa áo nghĩa. Hành tàu tốc độ càng nhanh, phù văn phi vô tốc độ cũng càng nhanh, số lượng càng nhiều, nhưng mà lại không có thời gian đến chậm rãi nghiên cứu lĩnh ngộ muốn khai thác loại nào học tập lĩnh ngộ phương thức từ chính ngươi quyết định nếu như ngươi ngộ tính khá thấp vậy ngươi liền chậm rãi đi chậm rãi lĩnh ngộ thẳng đến đem mấy cái kia nhiều lần xuất hiện phù văn suy nghĩ thấu lại hướng tiến đến nếu như ngộ tính tương đối cao kia liền có thể thích hợp tăng tốc đi tiến vào tốc độ cứ như vậy lĩnh ngộ nghiên cứu tốc độ cũng liền thực sự nhanh hơn nhiều tiêu phàm đi rất chậm hắn cho tới bây giờ đều tin tưởng đạo lý dục tốc thì bất đạt nhất định phải đem cơ sở nền vững chắc mới có thể chạy gấp chạy mau bằng không, rất dễ dàng té ngã, mà lại ngã xuống sẽ rất khó đứng lên. Bởi vì cái gọi là trong động không nhật nguyệt, Tiêu Phàm dốc lòng nghiên cứu, tâm vô bàng vụ, dần dần tốc độ tiến lên nhanh, vô số phù văn vây quanh thân thể của hắn, trên dưới bay múa, lấp lánh không thôi. Trên mặt thì mang theo nụ cười mừng rỡ, tựa hồ lĩnh ngộ rất nhiều. Trong bất tri bất giác, liền xâm nhập rừng rậm, lại đi lại xa. Hi hi, ngươi làm sao mới đến a? À? Đột nhiên một cái thanh âm thanh thúy tại tiêu phàm vang lên bên tai. Chính là tiêu phàm quen thuộc cái kia tiểu nam hài, tiêu phàm giật mình, bận biểu tức dừng lại bước chân. Vây quanh hắn trên dưới tung bay phù văn im bặt mà dừng, bỗng nhiên liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu phàm vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đã đi tới một cái uyên bác không gian, dõi mắt chỗ đến, hào quang màu nhũ bạch lóa mắt, vô tận trên trời cao, khắp nơi đều là từng cái lóe sáng trừ màu đỏ hỗn độn đồ án, phảng phất dính sát vào trắng sữa màu lót phía trên, lộng lẫy dị thường đồng thời lại thần bí khó lường cảm giác bên trên đây là một chỗ không gian quảng trường tiêu phàm ở đây cảm nhận được vô cùng vô tận không gian chi lực nhưng lại là như vậy nhu hòa không chút nào ngang ngược tản ra chính tông nhất càn khôn đỉnh khí tức mà dưới bầu trời có một cái thân thể nho nhỏ đang chạy vội chính là không gian yêu linh biến thành tiểu nam hài chạy vội tốc độ nhanh chóng vượt xa khỏi tiêu phàm ngoài ý liệu vô số phù văn vây quanh thân thể của hắn xoay quanh bay múa nhìn một cái, tựa như một cái chữ màu đỏ kén, đem hắn toàn thân đều bao vây lại. Tiểu Nam Hải không ngừng phát ra thanh thúy tiếng cười, lộ ra vô so vui thích. Uy, ngươi theo đuổi ta a! À. Tiểu Nam Hải vây quanh tiêu phàm xoay quanh tử, một bên gọi một bên vui cười, làm cho tiêu phàm tâm tình cũng theo sự tốt đẹp. Không được, ta muốn nghỉ ngơi một hồi tiêu phàm khẽ cười nói. Không nha không nha, qua đi theo ta chơi. Tiểu Nam Hải bay chạy tới, giữ chặt tiêu phàm tay, kêu lên. Tiêu Phàm tùy ý hắn lôi kéo mình tay, cười cười, nói: "Ngươi còn nhớ hay không được ngươi đã đáp ứng ta?" "Lời gì a?" À? Tiểu Nam Hải có chút kỳ quái mà hỏi thăm, "Ngươi nói ta chỉ cần bắt ở ngươi?" "Ngươi chỉ nghe thấy ta Tiểu Nam Hải lập tức nhếch miệng, nói: "Ta là đáp ứng ngươi, ta cũng không nói không nghe lời ngươi, chính là để ngươi chơi với ta một hồi nha." "Ngươi đều lâu như vậy mới đến, một mực không ai nói chuyện với ta, chính là ta một người ở đây chơi Tiêu Phàm mừng rỡ trong lòng, đồng thời cũng âm thầm thở phào một cái." xem ra cái này yêu linh khai linh trí thời gian không dài, 10 điểm thuần phát, đã nói, hứa hẹn qua sự tình, không có ý định hỗn lại. Nơi này không dễ chơi sao, vậy ta mang người ra ngoài đi tiêu phàm thử thăm dò nói. Ra ngoài, đầu tiểu nam hài lập tức lắc phát lang trống, không đi ra không đi ra, ta phải ở lại chỗ này, nơi này chơi thật vui, ta mỗi ngày đều có thể tìm tới tốt đồ chơi. Điểm này, tiêu phàm tin tưởng không nghi ngờ, từ cái này không gian quảng trường liền có thể nhìn ra được, nếu không phải cái này yêu linh tiến vào trong đỉnh, hắn chỉ sợ không biết muốn qua một số năm mới có thể mở ra nơi này. Một đường này tới, hắn tại không gian chi đạo bên trên lĩnh ngộ, lại đạp lên một cái mới bậc thang. Nhưng đây là ta bảo vật A, à, ngươi lại không phải ta người nào, tại sao phải để ngươi ở chỗ này? Tiêu phàm cố ý nói, mặt mũi tràn đầy nghĩa chính từ nghiêm dáng vẻ. Tiểu Nam hài không khỏi sướng sờ ngơ ngác một chút, lập tức cười hì hì nói. Vậy chúng ta làm bằng hữu đi, có được hay không? ta đều nói sẽ nghe lời ngươi, về sau chúng ta liền là bằng hữu. Vậy ta liền có thể ở tại ngươi bảo vật bên trong, đúng hay không? Tiêu phàm trầm mặt, lắc đầu, nói, không đúng làm sao không đúng, tiểu nam hài có chút tức giận, ngươi nói chúng ta là bằng hữu chúng ta liền là bằng hữu vạn nhất ngày đó ngươi nói chúng ta không là bằng hữu đây. Vậy chúng ta là không phải liền muốn trở mặt, nếu là bằng hữu tổng phải có điều biểu thị tiểu nam hài lập tức gật đầu. Đúng, là như thế này, ngươi nói rất đúng, kia ta thanh ta trong mấy ngày qua lĩnh ngộ được đồ vật đều dạy cho ngươi đi dạng này chúng ta coi là tốt hay không bằng hữu rồi tiêu phàm liền cười cười đến giống như là một đầu lão soi sám mặc dù hắn cho tới bây giờ đều không hoài nghi trí tuệ của mình nhưng đứa bé trai này lại là không gian sở sinh đối hết thảy không gian chi đạo đều có không cùng luân so lực lĩnh ngộ mà lại khoảng thời gian này đến hắn cả ngày lẫn đêm đều đợi tại càn khôn đỉnh bên trong đối không gian này trí bảo sở nghiên cứu phải nhất định không ít nếu như là không gian khác thần thông, tiêu phàm có lẽ còn chưa nhất định nhất định phải học tập, nhưng được từ càn khôn đỉnh không gian chi đạo, tiêu phàm lại là không phải muốn lĩnh ngộ không thể, đồng thời học được càng nhiều càng tốt, nghiên cứu phải càng thấu triệt càng tốt. vậy liền mang ý nghĩa, hắn đối càn khôn đỉnh sử dụng cùng trường khống, có thể nâng cao một bước. đến, ta dạy cho ngươi, người đứng kia đừng nhúc nhích ha. tiểu nam hài nói làm liền làm, thân thể bỗng nhiên lại bay chạy, vây quanh tiêu phàm, một vòng lại một vòng xoay nhanh không ngừng vô tận không gian linh phù. Tại hắn quanh người lấp lánh không thôi, tiêu phàm thần sắc nghiêm lại, hai mắt khép hờ, buông ra nội tâm, bắt đầu tinh tế lĩnh ngộ những ngày này, không gian yêu linh tại bảo trong đỉnh nhìn thấy đoạt được. Kết quả vượt xa khỏi tiêu phàm lúc trước dự tính, tiểu nam hài cơ hồ đem mình tất cả không gian tri thức. Mặc kệ là lĩnh ngộ từ càn khôn đỉnh, vẫn là hắn bẩm sinh, đều toàn bộ dạy cho tiêu phàm, là chân chính dốc túi tương thụ, không có nửa điểm tàng tư. Ngay cả tiêu phàm đều có chút xấu hổ, mình cái này tiện nghi, chiếm được thật không tiểu. Thế nào, hiện tại chúng ta tính là bằng hữu sao? Mấy cái canh giờ trôi qua, tiểu nam hài thân hình dừng lại, tại tiêu phàm đứng trước mặt ở, cười hì hì hỏi. Trên mặt lộ ra một tia nhân cách hóa vẻ mệt mỏi. Loại này trí nhớ khuấy động, xa so tốc độ cao nhất chạy muốn vất vả được nhiều. Trải qua mấy canh giờ tiếp thu, tiêu hóa, tiêu phàm miễn cưỡng lĩnh mộ một tiểu bộ phân không gian chi linh trí tuệ, còn dư lại, trước một mực chứa đựng trong đầu, sau này lại từ từ suy nghĩ lĩnh ngộ, nghe thấy lời ấy, liền rất chân thành gật gật đầu, rất chân thành nói. Tính, tiểu nam hài liền vui vẻ cười, tiêu phàm cười cười, nói tiếp, bất quá, ta còn có một việc muốn nói rõ với ngươi chuyện gì. Chúng ta muốn tương hỗ lập kế tiếp lời thề, cam đoan giữa lẫn nhau không làm thương hại, vĩnh viễn làm bằng hữu tốt. Tiểu nam hài không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu. Tiêu phàm làm như thế, cũng coi là bị buộc bất đắc si càn khôn đỉnh với hắn mà nói, thực tế quá trọng yếu, tiểu nam hài coi đây là nhà, nếu như không có cái này bảo hộ, vô luận như thế nào cũng không thể an tâm. May mà tiểu nam hài thiên tính thuần phát, đối tiêu phàm nói ra yêu cầu này, cũng không dị nghị. Lập tức tại tiêu phàm chỉ điểm phía dưới, tiểu nam hài buông ra thần trí của mình, mặc cho tiêu phàm tại hắn trong biển thần thức gieo xuống cấm chế, tiêu phàm cũng buông ra thần trí của mình, để tiểu nam hài tại hắn trong biển thần thức lưu lại ấn ký, lẫn nhau ở giữa vĩnh viễn làm bằng hữu vĩnh viễn không làm thương hại cũng là hợp lý cực kỳ, tiêu phàm cũng không có có lợi dụng mình thần thức cường đại hơn nhiều ưu thế, cố ý lừa gạt không gian này yêu linh, mượn cơ hội khống chế thần hồn của hắn. Mặc dù hắn muốn làm như vậy rất dễ dàng, lẫn nhau gieo xuống thần thức cấm chế về sau, tiểu nam hài đối tiêu phàm thái độ rõ ràng trở nên càng thêm thân mật, cười hì hì đối với hắn nói. Tiêu đại ca, người món bảo vật này rất đáng gờm, người thấy sao, cái này trên bầu trời mỗi một cái lấp lánh hỗn độn đồ án, chính là một đầu không gian thông đạo, thông hướng đại thế giới khác. Ta muốn thanh những thông đạo này đều mở ra tiêu phàm cười gật đầu. Hắn cũng rất muốn kiến thức một chút càn khôn đỉnh bên trong đại thế giới. Ai, người tên là gì? Ta vô danh tự, tiểu nam hài liền có chút ngượng ngùng. Vậy ta về sau liền gọi người chống chân nhi, có được hay không? Tiêu phàm mỉm cười nói, cái tên này hạ bút thành văn, ngược lại là rất thích hợp. Tốt, danh tự này rất êm tai, ta thích chống chân nhi, chống chân nhi, hì hì. Toa ma giới, Nam Châu Đại Lục, Đại Tế Quốc Đô Thành, Hạo Dương Thành, rời đi tổng đàn mấy chục năm, ra ngoài dạo chơi đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt bỗng nhiên trở về, đồng thời thành công tiến giai ngộ linh kỳ, tại Hạo Thiên Tông thậm chí toàn bộ Hạo Dương Thành đều gây nên chưa từng có chấn động. Hạo Thiên Tông các đệ tử từng cái hưng cao thải liệt, hưng phấn dị thường. Cùng thất dạ giới chiến sự rất bất lợi, Hạo Dương Thành sớm đã cuồn cuộn sóng ngầm, lòng người bàng hoàng. Bây giờ đại trưởng lão tiến giai thành công, nhanh nhẹn trở về, thực tế là trọng đại lợi tin tức tốt. Sớm đã có truyền ngôn nói, Hạo Thiên Tông hiện nhâm tông chủ Âu Dương Minh Hạo, Âu Dương Minh Nguyệt thân đường huynh, nhiều năm trước liền đã tiến giai thành Ngộ Linh Kỳ lão tổ, hiện tại tăng thêm Âu Dương Minh Nguyệt, một cái tông môn bỗng nhiên ra hai vị Ngộ Linh Kỳ đại cao thủ, đây là uy phong bậc nào hiển hách. Chỉ sợ Hạo Thiên Tông sẽ như vậy nhảy lên, trở thành Nam Châu đại lục chính đạo 10 đại tông môn đứng đầu xem ra, từ vô cực môn xuống dốc về sau, hơn nghìn năm rắn mất đầu Nam Châu đại lục chính đạo tông môn, rốt cục lại muốn xuất hiện một vị lĩnh tụ mới. Đương nhiên, mừng rỡ như điên đều là chút đệ tử cấp thấp, có thể tiếp xúc đến hạch tâm cơ mật nguyên anh kỳ cao giai trưởng lão, xa còn lâu mới có được lạc quan như vậy, tương phản, từng cái lo lắng. Lần này đại trưởng lão trở về, chỉ sợ chưa chắc có trong tưởng tượng tốt như vậy. Hạo Thiên Tông tổng đàn tọa lạc tại Hạo Dương thành một góc, sông núi liên miên, rừng rậm dày đặc, dòng sông hồ nước tô điểm trong đó, quả nhiên là phong cảnh như vẽ, đẹp không sao tả xiết. Tại cái này liên miên bất tuyệt lục sắc chính giữa, có một nơi đặc biệt làm người khác chú ý, cùng xung quanh xanh ngắt lục sắc không hợp nhau. Kia là một mảnh lấy trắng noãn hòn đá đắp lên ra quảng trường khổng lồ, quảng trường chính giữa, có một cái kim sắc nắng gắt đồ án, mà tại cái này nắng gắt chi bên cạnh, thì là một tòa hùng vĩ nguy nga cự hình cung điện, kim sắc ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tỏa ra ánh sáng lung linh, một cỗ uy nghiêm bá khí, phóng lên tận trời. Mọi người đều biết, đây là hạo thiên tông cấm địa. Hạo dương điện chung quanh ngàn dặm bên trong, sớm đã trở thành vòng cấm, bất kỳ người nào không có đạt được triệu hoán. Tuyệt đối không cho phép xâm nhập, nếu không giết vô xá. Bởi vì nơi này, chính là Âu Dương Minh Hạo nơi tu luyện. Nhiều năm trước, Âu Dương Tông chủ tuyên bố bế quan, cho tới nay không người dám đi quấy rầy hắn thanh tu. Tông môn đại sự, giao cho đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt cùng mấy vị khác thâm niên trưởng lão cùng thiếu tông chủ cộng đồng chủ trì, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Chưa từng đi ra cái gì đường rẽ, chỉ có tại mấy chục năm trước, đuổi bắt thiên diệu cung chủ thời điểm, đi ra một chút ngoài ý muốn, tổn thất mấy vị nguyên anh kỳ trưởng lão. Cũng may đại trưởng lão lập tức tự thân xuất mã, đem việc này giải quyết. Tổn thất mấy vị nguyên anh kỳ trưởng lão, đối hạo thiên tông dạng này siêu cấp đại tông môn mà nói, cũng còn không đến mức thương cân động cốt. Hạo Dương Điện cấm địa đối Âu Dương Minh Nguyệt là vô hiệu. Âu Dương Minh Hạo bế quan về sau, Âu Dương Minh Nguyệt là duy nhất có thể tự do ra vào Hạo Dương Điện người. Hạo Dương Điện lệnh cấm chế bài, chỉ có một khối, từ Âu Dương Minh Nguyệt tùy thân mang theo. Ngày hôm đó buổi sáng, Hạo Dương Điện trên không, hồng mang lóe lên, Âu Dương Minh Nguyệt uyển chuyển dáng người, xuất hiện tại Hạo Dương Điện trên không. Hơi một bàn xoáy, bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ tại cùng người câu thông, một lát sau, liền đè xuống độn quang, bước liên tục khoan thai biến mất tại Hạo dương biện bên trong không bao lâu âu dương minh nguyệt xuất hiện tại trong một gian mật thất căn này mật thất thâm nhập dưới đất hơn trăm trượng bốn phía vách tường hành lang đều đều lấy hàn ngọc xây thành trong lúc đi lại chỉ cảm thấy hàn khí bước người dĩ vãng âu dương minh nguyệt lại tới đây đều muốn vận công chống cự cái này kỳ hàn chi khí bây giờ lại là từ thông rong cho không có chút nào khó chịu một cái nàng đã tiến giai tu vi cùng trước kia khác nhau rất lớn thứ hai trong cơ thể nàng trí dương chi khí đã bị tiêu phàm hấp thu sạch sẽ, chuyển biến làm thuần túy huyền âm lôi linh chi thể. Cái này Hàn Ngọc mặc dù danh xưng Nam Châu đại lục trí âm trí hàn chi vật, lại cũng đã tổn hại không đả thương được nàng mảy may, ngược lại không vô bổ ích. Trong mật thất, khoanh chân ngồi một tên lão niên nam tử, tóc hoa dâm, trên mặt nếp nhăn rất sâu, bất quá lại thân mặc áo bào đỏ, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, khí thế khiếp người, để người vừa nhìn liền biết, đây là lâu trưởng đại quyền, cao cao tại thượng đại nhân vật. Âu Dương Minh Nguyệt thần niệm chi lực hướng lão niên nam tử trên thân quét qua, liền là nhíu mày nói. Mấy chục năm, cái này bệnh cũ hay là không thấy khá. Lão niên nam tử tuổi tác dù lão, trên mặt nếp nhăn dù sâu, lại là hồng quang đầy mặt, thậm chí ngay cả trong hai mắt đều trải rộng huyết sắc, cho thấy phải hỏa khí cực vượng. Lúc này mới cần tại cái này kỳ hàn vô so trong mật thất dưới đất tu luyện, mượn nhờ 10.000 năm hàn ngọc trí âm chi khí, chân áp thể nội quá mức tràn đầy trí dương chi khí đều do năm đó quá mức bốc lên tiến vào, nếu là có thể nhiều chờ thêm 350 năm, đem chuẩn bị làm được mạo xương phân chút, có lẽ liền sẽ không rơi xuống tật xấu này lão niên nam tử khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ chi ý, nói. Tên này lão niên nam tử, chính là uy chấn một phương hạo thiên tông tông chủ Âu Dương Minh Hạo, trên thân khí thức thâm bất khả chắc, thình lình cũng là một tên ngộ linh kỳ đại cao thủ. Chỉ bất quá từ khi đặt chân ngộ linh kỳ cảnh giới về sau, Âu Dương Minh Hạo đại đa số thời điểm đều đang bế quan, không để ý tới ngoại sự. Trong đó nguyên do, trong tông môn chỉ có cực hiểu số nhân vật trọng yếu mới hiểu. Âu Dương Minh Hạo năm đó vì đột phá bình cảnh, tiến giai ngộ linh kỳ, sử dụng cực kỳ bá đạo đan dược, cưỡng ép xung kích cảnh giới cao hơn. Kết quả mặc dù xung kích thành công, đưa thân ngộ linh kỳ tu sĩ hàng ngũ, nhưng cũng rơi xuống dương khí quá thịnh, khó mà khống chế mau bệnh, đa số thời điểm chỉ có thể tránh ở sâu dưới lòng đất, mượn nhờ 10.000 năm hàn ngọc kỳ hàn chi khí, chân áp trên thân quá tràn đầy dương khí. Âu Dương Minh Nguyệt thần niệm chi lực, lập tức tại Âu Dương Minh Nguyệt trên thân quét qua, liền lộ ra vẻ mừng rỡ, nói. Tiểu muội người rốt cuộc cũng thành công, rất tốt rất tốt, cứ như vậy, tâm sự của đại ca, liền xem như gác lại mà lại hắn cũng nhìn ra được. Âu Dương Minh Nguyệt lộ ra khí tức, cực kỳ thuần khiết, cơ hồ không có trộn lẫn mảy may tạp chất, so tình hình của hắn phải tốt hơn nhiều. Cứ như vậy, Hạo Thiên Tông liền có hai vị Ngộ Linh kỳ tu sĩ, dù coi như hắn nhất định phải lâu dài tránh trong lòng đất bế quan, có Âu Dương Minh Nguyệt vả trấn, cái kia cũng có thể bảo vệ tông môn không ngại. Nếu như hắn có thể đem dần dần đem thể nội quá vượng dương khí sắp xếp như ý, Hạo Thiên Tông chỉ sợ liền có thể nhảy lên mà trở thành chính đạo thứ nhất tông môn. Tiểu Ngụy, trong cơ thể ngươi trí dương chi khí, hoàn toàn loại trừ sạch sẽ. Ha ha, là ai có dạng này có phúc lớn, thế mà để ngươi có phần coi trọng. Nói Âu Dương Minh Hảo cũng có chút hiếu kỳ. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Âu Dương Minh Nguyệt tấm thân sử nữ đã phá, đã không phải hoàn bích. Âu Dương Minh Hạo gì cùng cơ trí hơn người, lập tức liền đoán được, Âu Dương Minh Nguyệt có thể là thông qua song tu chi pháp, đem thể nội trí dương chi khí toàn bộ rời đi. Mình cái này tiểu muội, ngạo khí kinh người, sau trưởng thành, liền xưa nay không đối nam tử hơi giả sắc thái, bất kỳ cái gì ý đồ tiếp cận nàng nam tử, đều đụng một cái mũi cho, vận khí đó không tốt thậm chí ngay cả tính mạng đều vứt bỏ cũng không kỳ quái. Bây giờ lại rốt cuộc gặp được lương nhân, tất nhiên là đáng giá vui vẻ. Chỉ bất quá, Âu Dương Minh Hảo cũng rất kinh ngạc, đến cùng ra sao chờ Tuấn Tiếu lang Quân, mới có thể có đến Âu Dương Minh Nguyệt yêu ái, trở thành nàng khách quý. Tiêu phạm Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, ngữ khí không có chút rung động nào. Nha, tốt tốt, Âu Dương Minh Hạo đầu tiên là vuốt dâu, liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, đột nhiên, cánh tay liền cứng lại ở đó. Song Nghi bỗng nhiên giơ lên, hai mắt trừng tròn xoe, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Vô Cực môn cái kia cá lọt lưới, những năm này, hắn mặc dù một mực tại lòng đất bế quan, nhưng tông đại sự trong môn, lớn chấp pháp cùng người vẫn là sẽ đúng hạn hướng hắn bẩm báo. Khỏi phải gặp mặt, trực tiếp lấy truyền âm trò chuyện. Âu Dương Uy bị Vô Cực môn cá lọt lưới tiêu phàm diệt sát, chính là đại sự hàng đầu, đương nhiên phải hướng tông chủ bẩm báo. Dù sao Âu Dương Uy là Âu Dương Minh Hạo cháu ruột, Tương lai tông chủ thứ hai thuận vị người thừa kế, nếu như Âu Dương Uy có thể trước một bước tiến giai hậu kỳ đại tu sĩ, còn vô cùng có khả năng vượt qua mình Đường huynh, trở thành tông chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Lại bị một cái bỗng nhiên xuất hiện, không có danh tiếng gì vô cực môn cặn bá còn lại cho diệt sát đi, mà lại chính là tại Hạo Thiên Tông tổng đàn diệt sát, sau đó thế mà còn bỏ trốn mất dạng, ngay cả đại trưởng lão tự thân xuất mã đều chưa từng chóc ná quy án, quả thực chính là lẽ nào lại như vậy. Âu Dương Minh Hạo lúc ấy cũng rất là nổi giận thật vất vả mới đưa cơn giận của mình ép xuống. Tin tưởng Âu Dương Minh Nguyệt bọn hắn khẳng định sẽ đem việc này xử lý tốt, chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, vô cực môn xa xôi địa khu chi nhánh đệ tử, tính được cái gì. Dù coi như trốn được nhất thời, cuối cùng cũng vẫn là sẽ bị chóc nã quy án, minh chính điển hình. Đối đây, Âu Dương Minh Hạo có đầy đủ lòng tin. Hạo Thiên Tông uy nghiêm, cũng không phải tốt như vậy khiêu chiến. Ai ngờ hiện tại, Âu Dương Minh Nguyệt lại hời hợt nói cho hắn, nàng ái lang, vậy mà là tiêu phàm. Dù là Âu Dương Minh Hạo sống hơn một ngàn tuổi, kinh lịch vô số mưa gió, sớm đã đem thế gian hết thảy đều thấy nhạt, giờ khắc này cũng vẫn như cụ trấn kinh đến nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại, giống như là không biết, gắt gao tiếp cận Âu Dương Minh Nguyệt xinh đẹp tuyệt luôn khuôn mặt. Đại ca, người sai tiêu phàm không phải cá lọt lưới, hắn là vô cực môn đường đường chính chính trưởng giáo chân nhân, vô cực môn lập tức liền muốn đông sơn tái khởi. Âu Dương Minh Nguyệt nói, ngữ khí vẫn bình tĩnh, không gặp mãnh liệt chi ý, nhưng Âu Dương Minh Hạo tinh mắt cỡ nào, liếc thấy được đi ra, giờ khắc này, Âu Dương Minh Nguyệt trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng bay dương thần thái, tựa hồ đối với này cực kỳ chờ mong. Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, đối vô cực môn nặng mới quật khởi cực kỳ chờ mong. Âu Dương Minh Hạo quả thực muốn hoài nghi mình nhìn lầm, xuất hiện ảo giác, trước mắt đây hết thảy, hắn chỗ nhìn thấy, nghe thấy, đều chỉ là huyễn ảnh, không phải chân thực. Đông Sơn tái khởi, chốc lát, Âu Dương Minh Hạo ngửa mặt lên trời cười ha ha trong tiếng cười tràn đầy phẫn nộ chi ý. Vô cực môn muốn đông sơn tái khởi, dựa vào cái gì, bằng thực lực, bằng thực lực gì, một tên ngộ linh kỳ tu sĩ, hai tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hoặc là còn bao gồm một danh chính đang bế quan hậu kỳ tu sĩ, thậm chí có khả năng cũng là ngộ linh kỳ tu sĩ, còn có không ít cái khác nguyên anh kỳ trưởng lão, dù coi như thực lực còn so ra kém hạo thiên tông, nhưng ở Nam Châu đại lục đặt chân, nhưng cũng thước tha có dư ngộ linh kỳ tu sĩ. Ở đâu ra ngộ linh kỳ tu sĩ, đừng nói cho ta chính là cái kia họ tiêu tiểu tử âu dương minh hạo trên mặt chìm xuống dưới mặc kệ là bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ hay là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều đã không thả trong mắt hắn nhưng ngộ linh kỳ tu sĩ tuyệt đối là một ngoại lệ không có người so hắn rõ ràng hơn ngộ linh kỳ tu sĩ đáng sợ một vị cường thế ngộ linh kỳ lão tổ liền đủ để chống lên một cái đại tông môn là ta âu dương minh nguyệt nhẹ giọng đáp ngươi đúng đại ca ta hôm nay đến liền là muốn nói cho ngươi ta không còn là hạo thiên tông đại trưởng lão. Thế tục những người phàm tục kia đều có câu ngạn ngữ, gọi gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó. Đã ta gà tiêu phàm, vậy sẽ phải toàn lực phụ tá hắn. Từ nay về sau, ta là vô cực môn đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt vẫn lạnh nhạt như cũ nói, ngữ khí là như vậy đương nhiên, tựa hồ cảm thấy mình nói hết thảy, đều là như vậy đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi là vô cực môn đại trưởng lão, Âu Dương Minh Hạo không những không giận mà còn cười, trong mắt lại tràn đầy phiền muộn cùng vẻ phẫn nộ. Người dựa vào cái gì là vô cực môn đại trưởng lão, người hiểu được hạo nhiên chính khí. Hiểu được vô cực chín tướng, người tu luyện qua dù là một ngày vô cực môn công pháp. Âu Dương Minh Nguyệt cười cười, nói, hạo nhiên chính khí ngay tại trong cơ thể của ta, đã cùng hạo dương thần công hòa làm một thể. Đại ca, không có tiêu phàm, liền không có ta hiện tại. Ta đã sớm vẫn lạc, hôm nay sẽ không lại đứng tại trước mặt của ngươi. Hắn là vô cực môn trưởng giáo, về tình về lý ta đều muốn cùng với hắn một chỗ liền bởi vì cái này ngươi xác định đây không phải hắn âm mưu không phải tiểu tử này trước kia liền thiết kế tốt chờ ngươi vào chồng âu dương minh hạo lạnh lùng nói âu dương minh nguyệt trầm ngâm một lát cổ tay khẽ đảo một cái kim sắc bảo tháp nổi lên ngân hồ lập lòe khí thế khiếp người âu dương minh hạo con người bỗng dưng co vào thân thể vẫn như cũ ngồi ngay ngắn thẳng tắp lại trong chấp nhoáng đất bằng hướng lui về phía sau mấy trượng xa hai mắt nhắm lại gắt gao tiếp cận kia lôi quang tháp, trong lòng đề phòng chi ý, nháy mắt liền đề cao đến 12 phân. Thân là hạo thiên tông tông chủ, ngộ linh kỳ lão tổ, hắn đương nhiên có thể cảm ứng được lôi quang tháp bên trên lộ ra uy lực cực lớn, đây tuyệt đối là có thể trực tiếp uy hiếp được bọn hắn loại này cấp bậc tu sĩ đại sát khí. Thông huyền linh bảo, tiểu muội người cái này là ý gì? Âu Dương Minh Nguyệt đi tới hắn nơi bế quan, bỗng nhiên lộ ra dạng này siêu cấp lợi khí, dù là Âu Dương Minh hảo dũng khí rất hào, Bế nghệ thiên hạ, giờ phút này cũng không khỏi trong lòng lo sợ. Âu Dương Minh Nguyệt lắc đầu, nói, đại ca, người cảm thấy ta sẽ cùng ngươi động thủ A. À? Ta chỉ là để ngươi xem một chút món bảo vật này, Hạo Dương Kính đã hủy, đây là tiêu phàm đưa cho ta hắn đưa cho ngươi. Hắn ở đâu ra món bảo vật này, vô cực môn trấn giáo tam bảo, nhưng không có tòa bảo tháp này. Âu Dương Minh Hạo có chút nửa tin nửa ngờ, tại Âu Dương Minh Hạo tư duy hình thái bên trong, Tiêu Phàm thủy Trung vẫn là một cái nhìn xem đặt chân Nguyên Anh kỳ hậu sinh vãn bối, ép căn bản không hề thả trong mắt hắn. Âu Dương Minh Nguyệt nói: "Về phần hắn ở đâu ra món bảo vật này, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng tòa này lôi quang tháp, đối kháng lôi kiếp có cực kỳ hiệu quả kinh người, cơ hồ có thể cắt giảm 6 thành trở lên thiên lôi chi lực. Đây là ta tận mắt nghiệm chứng qua cắt giảm 6 thành trở lên thiên lôi chi lực. Kia làm sao có thể?" Âu Dương Minh hạo đầu tiên là giật mình, lập tức lắc đầu. Hoàn toàn không tin. Bình thường mà nói, ngăn cản lôi kiếp phụ trợ loại bảo vật, có thể suy yếu ba thành thiên lôi uy lực, liền đã rất đáng gờm, suy yếu sáu thành trở lên lôi kiếp, quả thực chính là nghịch thiên. Bảo vật như vậy chỉ cần lộ diện một cái, lập tức liền sẽ dẫn đến vô số tu sĩ cấp cao đánh vỡ đầu. Càng là cấp bậc cao tu sĩ, càng là cần loại bảo vật này, bởi vì tu sĩ cấp cao lúc độ kiếp, lôi kiếp mạnh, xa không phải cấp thấp tu sĩ có thể so sánh. Năm đó Âu Dương Minh Hạo độ kiếp, nếu là có một bảo vật như vậy, nói không chừng hắn liền không cần ăn bá đạo đan dược. Cưỡng ép kích phát thể nội trí dương tiềm lực, đến mức rơi xuống bệnh như vậy cây, nhiều năm qua dây dưa không ngớt, từ đầu đến cuối không cách nào khỏi hẳn. Như thế nghịch thiên chi vật, nếu như một mực tại Âu Dương Minh Nguyệt trong tay, cũng liền thôi. Dù sao hạo thiên tông đại trưởng lão uy danh hiển hách, mặc kệ nàng có cái gì nghịch thiên chi vật, người khác cũng không dám đoạt, ngay cả ý nghĩ như vậy cũng sẽ không có mấu chốt là tại kia vô cực môn cá lọt lưới trong tay. Thực tại không thể tin, Âu Dương Minh Nguyệt không nói hai lời, tiện tay đem lôi quang tháp ném lên trên trời, tiêm tiêm tố thủ vừa nhấc, một đạo kim sắc phích lịch bắn ra, nháy mắt trở nên thô to vô so, trùng điệp đánh vào lôi quang tháp đỉnh chóp, kim quang lóe lên, liền vô thanh vô tức bị lôi quang tháp hút thu vào, ngay cả nửa điểm đều không có dò gì ra tới. Âu Dương Minh Hảo hai mắt lại lại híp mắt một chút. Âu Dương Minh Nguyệt một kích kia chi lực, nhìn như bình thường, Kỳ thực uy lực cực mạnh, cái này bảo tháp lại bình chân như vậy đón lấy, xem ra Âu Dương Minh Nguyệt nói không giả, thật là trí bảo. Lôi quang tháp vừa vừa hiện thân, Âu Dương Minh Hạo liền bật thốt lên kêu lên Thông Huyền Linh Bảo bốn chữ, sự thật chứng minh, tu sĩ cấp cao trực giác thường thường đều rất chuẩn xác. Âu Dương Minh Hạo hiện tại đã có thể kết luận, cái này bảo tháp dù coi như không phải Thông Huyền Linh Bảo chính phẩm, cũng là cấp bậc cực cao, luyện chế phải cực kỳ thành công hàng nhái, chỉ ít có thể phát huy ra bản tôn 67 thành uy lực tại dạng này dưới cùng giao diện cái này thực sự đã tính được là một kiện trí bảo giá trị chi cao cơ hồ không tại vô cực môn bảo vật chấn giáo càn khôn đỉnh phía dưới tiêu phàm lại đem món trí bảo này đưa cho âu dương minh nguyệt đủ thấy bọn họ lẫn nhau ở giữa tình cảm cực sai nếu như nói tiêu phàm vẫn luôn tại trăm phương ngàn kế đánh âu dương minh nguyệt chủ ý vậy cái này tiền vốn cũng dưới phải đủ lớn lại nói âu dương minh hạo sâu trong nội tâm mình kỳ thực cũng không tin tiêu phàm có như thế cáo giả mưu lo sâu xa không phải nói hắn cảm thấy tiêu phàm nhân phẩm tốt, mà là lúc trước tranh lệch của song phương thực tế quá lớn, hơn nữa còn có thâm cừu đại hận. Nếu nói từ khi đó bắt đầu, tiêu phàm ngay tại chuẩn bị lấy muốn đem Âu Dương Minh Nguyệt biến thành mình song tu bạn lữ, cũng không tránh khỏi quá điên cuồng chút. Liền bởi vì cái này, người liền muốn phản bội tông môn của mình, phản bội hạo thiên tông liệt tổ liệt tông. Âu Dương Minh Hạo đến cùng không hổ là nhất môn chi chủ, lập tức cưỡng ép đem khiếp sợ trong lòng ép xuống, lạnh lùng hỏi. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, đại ca nói quá lời, xuất giá tòng phu, cái này chỉ sợ cũng không thể coi là phản bội liệt tổ liệt tông A. Tốt, như ngươi lời nói, phô cực môn đông sơn tái khởi, người muốn đem hạo thiên tông đưa ở chỗ nào. Âu Dương Minh Nguyệt song nghi cao lại, nói, đại ca, giữa hai cái này, giống như không có tất nhiên nhân quả quan hệ A. Phô cực môn là vô cực môn, hạo thiên tông là hạo thiên tông, một tại tề quốc, một tại triệu quốc. Nước triệu, lẫn nhau nước giếng nước không đáng nước sông. Vô cực môn đông sơn tái khởi, lại sẽ ảnh hưởng đến hạo thiên tông cái gì? Âu Dương Minh Hạo cả giận nói, như tại bình thường, người khăng khăng như thế, cũng là thôi, người có trí riêng, ta cái này làm đại ca, cũng không miến cưỡng ngươi. Nhưng bây giờ giao diện đại chiến chiến hỏa say xưa, mắt thấy nguyên linh giáo cũng muốn ngăn cản không nổi, thất giả giới đại quân chẳng mấy chốc sẽ binh lâm thành hạ. Đến lúc đó chúng ta đại tề nước liền muốn trực tiếp đối mặt thất giả giới binh phong như thế quan trọng quan khẩu, người không giúp Hạo Thiên Tông, lại muốn đi tương trợ bọn hắn vô cực môn Đông Sơn tái khởi, chẳng lẽ Hạo Thiên Tông đối người hàng trăm hàng ngàn năm ân tình, liền không chống đỡ được kia hậu sinh tiểu tử mê hoặc chi ý. Khi thất giả giới đại quân giết tới thời điểm, người muốn trơ mắt nhìn xem Hạo Thiên Tông mấy triệu đệ tử cùng ma quân liều mạng a. Đại ca, chẳng lẽ người không biết, trừ đối lập, còn có hợp tác sao? Hợp tác, đúng, Âu Dương Minh Nguyệt kiên định gật gật đầu, thất dạ giới sở dĩ có thể liên tiếp thắng lợi, chúng ta bại một lần lại bại, không phải thực lực không bằng, là chúng ta không đủ đoàn kết. Lẫn nhau ở giữa, đều có riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt, người người đều đánh lấy bảo tồn thực lực chủ ý. Dạng này năm bè bảy mảng, sao có thể là thất dạ giới đối thủ? Ta đi qua thất dạ giới, tận mắt chứng kiến qua bọn hắn lớn quân nhân nhà sớm tại giao diện thông đạo mở ra trước đó mấy chục năm, liền đã đang huấn luyện đại quân. Đem hai cùng so sánh một chút, chúng ta đánh không lại kia là đương nhiên người muốn ta cùng vô cực môn hợp tác. Âu Dương Minh Hạo nhìn chằm chằm đường muội lạnh lùng hỏi. Có gì không thể, Âu Dương Minh Nguyệt hỏi vặn nói. Ngươi đừng quên, ban đầu là ngươi để Âu Dương Uy đem bọn hắn vô cực môn đệ tử coi như lô đình, Âu Dương Uy cuối cùng cũng là chết tại kia tiểu tử trong tay thì tính sao? Việc này chỉ cần ta không truy cứu nữa, tiêu phàm cũng không truy cứu nữa, há không phải liền là quá khứ rồi. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta Nam Châu đại lục tất cả chính ma hai đạo lực lượng đều muốn liên hợp lại lại như thế tính toán chi ly, sợ là chúng ta toa ma giới thật cách diệt tộc chi hỏa không xa Âu Dương Minh Hảo trầm mặt, không lên tiếng. Hắn mặc dù đối Âu Dương Minh Nguyệt cử động lần này cực kỳ bất mãn, lại cũng không thể không thừa nhận, tiểu muội nói rất có đạo lý, tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Trên thực tế, trước đó không lâu Thái Thượng Tông Phương Thánh Nhân cùng Thái Cực Môn Trần Trường Khánh đã hướng hắn phát ra mời, hy vọng mấy cái đại tông môn người chủ chỉ có thể tại gần đây gặp gỡ một lần, hảo hảo nghiên cứu và thảo luận một chút đối sách. Nam Châu Đại Lục Đông Bắc Bộ là toàn bộ đại lục tu luyện thánh địa, tu chân văn minh phồn thịnh nhất, nếu như nơi này thất thủ, Thái Cực Môn, Thái Thượng Tông, Hạo Thiên Tông cùng siêu cấp đại tông căn cơ liền bị đào đoạn, vậy liền thật rất là nguy hiểm. Đại ca, ta sẽ nói cho người biết một tin tức, huyền ta giới cũng dính vào, bọn hắn cùng trung thổ giới thông đạo đã mở ra, mà trung thổ giới cùng chúng ta Nam Châu Đại Lục thông đạo cũng đã mở ra. Chúng ta nhất định phải đoạt trước một bước, ổn định trung thổ giới cục diện, đem huyền ta giới người chạy trở về. Bằng không mà nói, không bao lâu, chúng ta liền sẽ hai mặt thụ địch. Đến lúc đó, bị ép hai mặt tác chiến, chúng ta sẽ càng thêm bị động Âu Dương Minh Nguyệt rất chân thành nói, ngữ khí nghiêm túc lên. Làm sao ngươi biết, ta vừa từ trung thổ giới trở về Âu Dương Minh Hạo lại hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm, chốc lát, mới lên tiếng. Phô cực môn tổng đàn, các ngươi dự định thiết ở nơi nào? Âu Dương Minh Nguyệt đáp, tự nhiên là thiết lập tại Đô Lương Thành, Thiên Tôn Lĩnh. Âu Dương Minh Hạo khóe miệng kéo một cái, hiện lên một tia ánh mắt kỳ quái, chậm rãi nói. Như thế nói đến, ngươi là tới lấy thất sát lệnh bài. Vô cực môn ngày xưa tổng đàn sở tại địa thiên tôn lĩnh, sớm đã bày ra độc tuyệt đại trận thất sát trận. Có cái này thất sát trận tại, thiên tôn lĩnh dù là linh khí lại nồng đậm, cũng là đất chết. Bất luận kẻ nào cũng không thể ở nơi đó tu luyện sinh hoạt. Phải đóng lại thất sát trận, thậm chí triệt để hủy đi đại trận này, liền cần thất sát lệnh bài. Không có thất sát lệnh bài, dù coi như là Âu Dương Minh Nguyệt dạng này ngộ linh kỳ tu sĩ, cũng vô pháp vì tiện phá hủy thất sát trận. Mà thất sát lệnh bài, lại vẫn luôn là từ Âu Dương Minh Hạo tùy thân mang theo. Vô cực môn muốn đem thần khí dọn trở lại, tại đô lương thành thiên tôn lĩnh trùng kiến ngày xưa hùng phong, nhất định phải quan bế thất sát trận, cũng nhất định phải từ hắn nơi này lấy đi thất sát lệnh bài. Vâng Âu Dương Minh Nguyệt gật gật đầu, đáp, mày may cũng không giấu giếm mình ý đổ đến. Âu Dương Minh Hạo liền cười, từ tốn nói, người cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Hội Âu Dương Minh Nguyệt vẫn không do dự chút nào đáp, đầy cõi lòng tự tin. Âu Dương Minh Hạo gắt gao tiếp cận nàng, Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt cùng hắn đối mặt, không có chút rung động nào. Âu Dương Minh Hạo trên mặt các loại thần sắc biến ảo, rốt cục cực nhẹ cực nhẹ khẽ vuốt cầm. "Tốt, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy ta liền ta đáp ứng ngươi." Âu Dương Minh Hạo không có sách bất kỳ điều kiện gì, liền đáp ứng, hơi hơi có chút vượt quá Âu Dương Minh Nguyệt ngoài ý liệu. Vì thất sát lệnh bài, Nàng thế nhưng là làm nhất định chuẩn bị, chỉ cần Âu Dương Minh Hạo nói ra điều kiện không tính quá không hợp thói thường, đều có thể đáp ứng. Dù sao Âu Dương Minh Nguyệt rời đi, cho Hạo Thiên Tông tạo thành tổn thất, là không thể lường được. Tại Nam Châu đại lục những này siêu cấp đại tông môn, một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng một tên ngộ linh kỳ giữa các tu sĩ khác biệt, cho dù ai đều thấy rõ ràng. Âu Dương Minh Hạo thật muốn không cho thất sát lệnh bài, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không thể cứng rắn đoạt. Mà lại dù coi như cứng rắn đoạt cũng chưa chắc có thể giành được đến Âu Dương Minh Hạo chỉ là ôm việc gì mang theo chân thực sức chiến đấu lại không chút nào so với cái khác Mộ Linh Kỳ Tu sĩ yếu hơn nửa phân Đại ca Âu Dương Minh Nguyệt có chút cảm động Âu Dương Minh Hạo đứng dậy chậm rãi đi đến bên cạnh nàng đưa tay vuốt vuốt nàng tuyết trắng nhu thuận tóc dài thở dài nói Đại ca cũng không thể cho ngươi đi mạo hiểm a à hắn không cho thất sát lệnh bài Âu Dương Minh Nguyệt thế tất sẽ dốc hết toàn lực cưỡng ép phá trận làm như vậy lời nói phong hiểm liền rất lớn Bất kể nói thế nào, Âu Dương Minh Nguyệt vẫn là hắn muội muội, cũng là Hạo Thiên Tông xuất thân người, bây giờ đã tiến giai Ngộ Linh Kỳ, nháo đến huynh muội bất hòa, đối Hạo Thiên Tông nhưng không có có chỗ tốt gì. Đã Âu Dương Minh Nguyệt tâm ý đã quyết, nhất định phải gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó, như vậy còn không bằng bán cái tốt, tương lai nếu là Hạo Thiên Tông có việc, chắc hẳn Âu Dương Minh Nguyệt cũng sẽ không ngồi nhìn. Âu Dương Minh Hạo gì cùng cơ trí? chỉ ở trong khoảnh khắc liền ước lượng rõ ràng việc này lợi và hại được mất, làm ra nhất quyết định chính xác. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, nhẹ nói: "Đại ca, người tật xấu này, hắn khả năng có biện pháp chữa cho ngươi tốt ưng Âu Dương Minh Hạo song mi trong chớp nhoáng dương lên, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Âu Dương Minh Nguyệt hỏi ngược lại: "Tiêu phàm là Hoắc Sơn quốc Kim Châu thành y thánh, đại ca không biết a?" À. Cùng Âu Dương Minh Hạo đồng dạng, Âu Dương Minh Nguyệt năm đó cũng là thể nội trầm tích quá nhiều trí dương chi khí. Tiêu Phàm liền nói phải rất rõ ràng, hắn có không ít biện pháp đến giải quyết tật xấu này, chỉ là lúc độ kiếp, quá mức vội vàng. Những biện pháp khác cũng không dùng tới, Âu Dương Minh Hạo càng kinh ngạc, hắn là Kim Châu Thành Y Thánh. Mặc dù Hoác Sơn Quốc ở xa Nam Châu Đại Lục Tây Nam vắng vẻ chi địa, nhưng Kim Châu Thành Y Thánh lại tại toàn bộ Nam Châu Đại Lục đều đại danh đỉnh đỉnh. Âu Dương Minh Hạo cũng là cửu ngưỡng đại danh, nhưng chưa từng nghĩ đến Tiêu Phàm thế mà là Kim Châu Thành Y Thánh. Năm đó lớn chấp pháp trưởng lão bọn người hướng hắn bẩm báo thời điểm, chỉ nói sát hại Âu Dương Uy chính là vô cực môn dư nghiệt, lại không nói kia tiểu tử là Kim Châu Thành y thánh. Đương nhiên, coi như lúc trước bọn hắn bẩm báo, Âu Dương Minh Hạo cũng sẽ không để ở trong lòng. Âu Dương Minh Hạo thần sắc, lập tức liền hồi phục bình thường, lạnh nhạt nói: "Dù coi như hắn là y thánh, chỉ sợ đối ta tật xấu này cũng bất lực mấy chục năm trước." tiêu phàm bất quá là vừa mới ngưng kết nguyên anh thành công bây giờ chắc hẳn cũng chính là tiến giai trung kỳ âu dương minh hạo rõ ràng chính mình tật xấu này không chỉ có riêng là dược thạch chi lực có thể có hiệu quả chỉ là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ lại có thể có bao nhiêu chân nguyên pháp lực giúp mình loại trừ cái này qua thịnh trí dương chi lực âu dương minh nguyệt cười cười nói ta đã đem đại ca tình hình cùng hắn nói rõ chi tiết qua hắn nói có thể thử một lần hắn cái kia người không có tám thành trở lên nắm chắc sẽ không nói câu nói như thế kia hắn đã tới đại ca gì không gặp mặt một lần hắn đã tới rồi âu dương minh hạo lần nữa lấy làm kinh hãi ở đâu phía trước điện vạn sư đệ cầu sư đệ bọn hắn tương bồi âu dương minh nguyệt từ tốn nói âu dương minh hạo hai mắt có chút híp mắt giật mình nhìn âu dương minh nguyệt một chút vị này tiểu muội thật đúng là tràn đầy tự tin cho là có nàng phân phó lớn chấp pháp trưởng lão bọn người tuyệt đối sẽ không đem tiêu phàm thế nào Thế nhưng là mấy vị kia hậu kỳ đại tu sĩ tính nết, Âu Dương Minh Hảo cũng hiểu rất rõ, tuyệt không phải gò bó theo khuôn phép người. Trở ngại Âu Dương Minh Nguyệt mặt mũi, trực tiếp đem tiêu phàm xử lý, có lẽ sẽ không, nhưng cho hắn ăn chút đau khổ, lại là tất nhiên. Mấy tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, không minh bạch để một tên nguyên anh trung kỳ tiểu bối ăn thiệt ngầm, thực tế rất dễ dàng, dù coi như sau đó Âu Dương Minh Nguyệt biết được, cũng không phát tác được. Rất hiển nhiên, Âu Dương Minh Nguyệt biết hắn tâm tư, mỉm cười, nói. Đại ca khỏi phải vì vạn sư đệ bọn hắn mấy cái lo lắng, tiêu phàm rất có chừng mực, sẽ không để cho bọn hắn quá lung túng cái gì. Âu Dương Minh Hạo cho là mình nghe lầm ta lúc nào lo lắng như vậy qua. Chẳng lẽ không phải là ngươi vì chính mình tiểu tình lang lo lắng a? Âu Dương Minh Nguyệt khe khẽ thở dài, nói, đại ca đã bế quan nhiều năm như vậy, đối với ngoại giới tình hình biết không nhiều. Bây giờ tiêu phàm, sớm đã không là lúc trước ngây ngô tiểu tử, ngộ linh kỳ trở xuống, chỉ sợ đã không người là đối thủ của hắn coi như sau so năm đó ta chưa từng tiến giai trước đó cũng còn phải mạnh hơn mấy phân kia không có khả năng âu dương minh hạo quả quyết lắc đầu tuyệt không tin bất quá chỉ là mấy chục năm khoảng chừng mà thôi coi như tiêu phàm lại nghịch thiên có thể tiến giai nguyên anh hậu kỳ đã là nhờ trời may mắn chỉ sợ ngay cả cảnh giới đều còn không có vững chắc a à. năm đó âu dương minh nguyệt đặt chân nguyên anh hậu kỳ mấy trăm năm lâu công lực chi tinh xảo không cùng luân so danh xương nam châu đại lục đại tu sĩ thứ nhất chúng đều mặn phục không người dị nghị. Kia là đánh ra đến uy phong, tiểu tử này có thể nào so Âu Dương Minh Nguyệt còn mạnh lên mấy phân. Quả nhiên là nói đùa, Âu Dương Minh Nguyệt cũng biết đại ca không tin, chỉ là cười cười, không có làm nhiều giải thích. Tiêu phàm tình hình bây giờ, chớ nói đại ca không tin, Âu Dương Minh Nguyệt ngày đêm cùng với hắn một chỗ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng tuyệt không tin. Theo tiêu phàm nói, mới được đến nửa viên ngân dược lôi bằng nội đan, bởi vì tàn hồn bị oán linh diệt sát, chỉ là tạm thời trung thực, nhưng cách bị triệt để luyện hóa, cùng ban đầu nửa viên nội đan hòa làm một thể, kia còn rất sớm. Dù là như thế, tiêu phàm công lực cũng là đột bay mãnh tiến vào, chân nguyên pháp lực sự hùng hậu, mới có lẽ đã vượt qua nguyên anh kỳ tu sĩ cực hạn, dù coi như là Âu Dương Minh Nguyệt năm đó, chỉ sợ cũng còn có vẻ không bằng. Dù sao một viên hoàn chỉnh ngân dược lôi bằng nội đan ngay tại dần dần tạo ra, một khi dung hợp hoàn tất, thật không biết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Âu Dương Minh Nguyệt đoán chừng, làm không tốt sẽ trực tiếp đột phá bình cảnh, đặt chân ngộ linh kỳ thấy âu dương minh nguyệt chấn định như vậy tự nhiên bộ dáng âu dương minh hạo trong lòng lập tức nửa tin nửa ngờ suy nghĩ một chút liền nhấc tay một dương một đạo truyền âm phủ bắn ra khoảnh khắc liền biến mất tại mật thất bên ngoài lập tức đối âu dương minh nguyệt nói đi thôi chúng ta đi đại điện âu dương minh nguyệt nhẹ gật đầu huynh muội hai người tới trên mặt đất kim sáng lóng lánh hạo dương điện không lâu năm đạo độn quang kích xạ mà tới nhìn kỹ lại ở giữa một người một bộ bạch bào phiêu giật suốt trần hai mười mấy tuổi niên kỳ, tuấn lãng phi phàm, chỉ sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, chính là tiêu phàm. Âu Dương Minh Hạo thần niệm chi lực xa xa quét qua, sắc mặt liền thoảng qua chìm xuống dưới. Người này vậy mà thật đã là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, mà lại chân nguyên hùng hậu, pháp lực tinh thâm, anh hoa nội liếm, khí độ trầm ổn, phải chăng so năm đó Nam Châu đại lục đại tu sĩ thứ nhất còn phải mạnh hơn ba phân, tạm thời không được biết, lại một chút liền có thể nhìn ra được, tuyệt không phải vừa mới tiến cấp nguyên anh hậu kỳ bộ dáng bốn người khác cũng đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hạo Thiên Tông lớn chấp pháp trưởng lão Vạn Đạo Hiếu, 100 bộ viện thủ tòa trưởng lão Cầu Đạo Hiếu, Hạo Dương viện thủ tòa trưởng lão Đồng đều Đạo Hiếu, có một vị khác tương đối trẻ tuổi, ước chừng chừng 40 tuổi nam tử trung niên, cũng là khí độ nghiêm nhiên, nhìn qua có thể biết ngay là nắm quyền lớn nhân vật trọng yếu, mặt mày ở giữa, cùng Âu Dương Minh Hạo cùng Âu Dương Minh Nguyệt đều giống nhau đến mấy phần, chính là Âu Dương Minh Hạo nhi tử, Hạo Thiên Tông thiếu tông chủ, bất qua thiếu tông chủ khí tức, rõ ràng so ba vị trưởng lão khác phải yếu hơn mấy phân, cho thấy phải là vừa vạn tiến giai nguyên anh hậu kỳ không bao lâu. Hạo thiên tông mạnh nhất mấy vị cao thủ, đồng loạt tụ tập lại với nhau. Nhưng trừ tiêu phàm bên ngoài, mỗi người sắc mặt đều rất khó coi, nhất là lớn chấp pháp trưởng lão, một gương mặt càng là đen thành đáy nồi, mặt mũi tràn đầy phiền muộn phẫn hận chi sắc, trên thân lộ ra đến khí tức lúc mạnh lúc yếu, hơi có chút không ổn định, tựa hồ thụ thương không nhẹ. Âu Dương Minh Hạo gặp một lần phía dưới, trong lòng liền tựa như gương sáng, không hề nghi ngờ mấy vị này không có kiềm chế tính tình của mình, vừa rồi đã cùng tiêu phàm động thủ một lần. đương nhiên mọi người tự trọng thân phận, không có khả năng cùng nhau tiến lên, dựa đa số thắng, tất nhiên là lấy luận bàn làm tên. một vừa lên trước cùng tiêu phàm giao thủ, từ mọi người thần sắc liền có thể đoán được trận này thay nhau luận bàn, thắng bại đến cùng như thế nào. lớn chấp pháp trưởng lão tính tình nhất bạo, tu luyện công pháp bá khí phi phàm, trong miệng nói là luận bàn vừa lên đến khẳng định chính là dốc hết toàn lực. Nếu không phải làm phiền Âu Dương Minh Nguyệt phân phó, chỉ sợ hắn sẽ không chút do dự lấy tiêu phàm tính mệnh. Tại dưới tình hình như thế, tiêu phàm phản kích cũng liền lợi hại nhất, cho nên hắn thụ thương nặng nhất. Tương phản tiêu phàm lại thần sắc như thường, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên, mảy may cũng nhìn không ra đến, hắn ở sâu trong nội tâm đến cùng là loại ý nghĩ nào. Hạo Thiên Tông bốn tên đại tu sĩ bên trong, chỉ có thiếu tông chủ khí tức nhất bình ổn, Khả năng hắn căn bản liền không có đi lên luận bàn. Mắt thấy lớn chấp pháp trưởng lão đều bị bại đầy bụi đất, những người khác còn cần thiết đi lên tham gia náo nhiệt a. À. Đối mấy vị này sư đệ năng lực, Âu Dương Minh Hạo có thể nói rõ như lòng bàn tay, Tiêu Phàm nếu như có thể bằng sức một mình liên tiếp đánh bại ba người bọn họ, lớn như vậy tu sĩ thứ nhất thật đúng là không phải nói đùa. Chỉ là qua mấy thập niên, tiểu tử này có thể nào như thế nghịch thiên. Mắt thấy Âu Dương Minh Hạo cùng Âu Dương Minh Nguyệt đứng chung một chỗ, năm người tại hơn 10 trượng bên ngoài đồng loạt đè lại đột quang. Bái kiến tông chủ, lớn chấp pháp trưởng lão bọn người lập tức ôm quyền khom người, cao giọng nói. Âu Dương Minh Hạo khẽ vuốt cằm, xem như đáp lễ. Vạn trưởng lão bọn người đứng thẳng người về sau, lại chỉ là liếc Âu Dương Minh Nguyệt một chút, không có động tác khác, đừng bảo là tiến lên làm lễ, thậm chí còn ẩn ẩn mang lên địch ý, cùng Âu Dương Minh Nguyệt vừa tới thời điểm, thái độ khác hẳn khác thường. Mặc dù bọn hắn còn không biết Âu Dương Minh Nguyệt muốn thoát ly Hạo Thiên Tông, quy về vô cực môn, nhưng từ nàng đối tiêu phàm trên thái độ, đoàn người cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, đại tề nước tu chân giới đệ nhất mỹ nữ, vậy mà thành tiêu phàm song tu bạn nữ, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Âu Dương Minh Nguyệt nhíu mày, mặc dù nàng cũng không phải là cái lòng dạ hẹp hòi người, nhưng bị ngày xưa đồng môn như thế căm thù, trong lòng hay là rất không thoải mái. Tiêu Phàm hướng Âu Dương Minh hảo ôm quyền làm lễ, cao giọng nói: "Vô Cực Môn Tiêu Phàm gặp qua Âu Dương Tông chủ Âu Dương Minh Hảo ôm quyền đáp lễ, mỉm cười nói. Tiêu trưởng giáo khách khí mặc kệ hắn ở sâu trong nội tâm ra sao chờ chán ghét thậm chí là căm hận cái này họ tiêu, ngay trước Âu Dương Minh Nguyệt trước mặt, còn phải y theo cấp bậc lễ nghĩa tới. Huống hồ, tiêu phàm bây giờ chính là đường đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, rất nhiều danh môn đại phái một phái chi tôn, cũng liền là tu vi như vậy, chân thực sức chiến đấu thậm chí còn kém xa tiêu phàm, nhưng chưa chắc mỗi một cái siêu cấp tông môn vô luận lúc nào đều sẽ có ngộ linh kỳ lão tổ tỏa chấn cần gấp nhất chính là dưới mắt hắn là bệnh nhân tiêu phàm thì là lang trung vạn nhất Âu Dương Minh Nguyệt không có khoác lác cái này vô cực môn hậu sinh vãn bối thật có năng lực chữa khỏi hắn bệnh trầm kha với hắn mà nói vậy coi như là thiên đại hảo sự suốt ngày đợi tại kia âm u rét lạnh mật thất dưới đất thật chơi rất vui a à. bóng người lóe lên tiêu phàm bỗng nhiên liền ở tại chỗ biến mất không còn tâm tích sau một khắc hạo dương điện bên trong một trận gợn nước ba động hiện lên, tiêu phàm hiện thân mà ra. Tông chủ, cẩn thận, lớn chấp pháp trưởng lão bọn người giật nảy cả mình, kêu lên, lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bọn hắn chỗ đứng chỗ, nhìn như cùng hạo dương điện chỉ có hơn 10 trượng xa, nhưng cái này hơn 10 trượng khoảng cách, lại tuyệt không phải bọn hắn nói qua đến liền có thể quá khứ, đã sớm tại phòng hộ đại trận cấm chế phía dưới. Mà lại cái này phòng hộ đại trận không giống bình thường, chủ yếu cấm chế lực lượng bắt nguồn từ không gian chi lực, mượn nhờ một kiện không gian tàn bảo bày ra trận thế. Người không biết nếu là ngạnh sấm mà nói, rất dễ dàng bị ở khắp mọi nơi không gian chi lực cắt thành mảnh vỡ. Dù coi như là mạnh như hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không dám làm loạn. Ai ngờ tiêu phàm lại không tốn sức chút nào liền thuấn di đến đại điện bên trong, đến tông chủ phụ cận. Họ tiêu này tiểu bối tuổi còn trẻ, thủ đoạn quả thực cao minh, vạn nhất muốn đối tông chủ bất lợi, chỉ sợ tông chủ bất ngờ không đề phòng, trúng kế của hắn âu dương minh hạo lại không thèm để ý chút nào mỉm cười nói tiêu trưởng giáo tuất tuấn không gian thần thông quả nhiên là chính tông vô cực truyền thừa mặc dù cũng không phải là mỗi một vị vô cực trưởng giáo đều tinh thông không gian chi thuật nhưng vô cực môn bảo vật trấn giáo càn khôn đỉnh chính là toa ma giới công nhận không gian trí bảo thông huyền linh bảo chính phẩm người này tự xưng là vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân không gian thần thông xác thực cao minh không dám nhận tiêu phàm chỉ là thuận miệng khách khí một câu liền hai mắt sáng ngời tiếp cận Âu Dương Minh Hạo, lông mày kìm lòng không đặng nhau. Thấy tình như vậy hình, Âu Dương Minh Hạo chẳng những không cảm thấy hắn vô lễ. Ngược lại thoảng qua sinh ra một tia hảo cảm tới, người phi thường tất có phi thường chỗ, Âu Dương Tông Chủ, mời mạch, tiêu phàm lập tức đưa tay phải ra, nâng lên ba ngón tay. Âu Dương Minh Hạo không chút do so dự liền đem tay phải đưa tới, không có nửa điểm đề phòng chi ý. Thậm chí đều không có mở ra cấm chế phóng đại chấp pháp trưởng lão bọn người tiến đến lịch duyệt đến hắn dạng này phân thượng, không nói những cái khác. Nhìn người ánh mắt không sai, hắn có thích hay không tiêu phàm, kia là một chuyện, nhưng hắn một chút liền có thể nhìn ra được, tiêu phàm tuyệt không phải loại kia sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Phía sau ám toán tiểu nhân, nhất là tại hắn vô cực môn chính mưu cầu nặng dựng sơn môn quan trọng trước mắt, tại hạo thiên tông tổng đàn. Ám toán hạo thiên tông chủ, tuyệt đối là não tàn tới cực điểm hành vi. Không có một chút lòng giả dạ khí độ, há có thể thống lĩnh hạo thiên tông mấy triệu đệ tử tiêu phàm đem ba cái ngón tay khoác lên âu dương minh hạo mạch trên cổ tay mọi người đều an yên tĩnh ngay cả đứng tại cấm chế bên ngoài lo nghĩ vô so lớn chấp pháp bọn người đều tự giác ngậm miệng lại tiêu phàm lông mày càng phát ra nhau cực kỳ vận thành một cái chữ xuyên trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua tiêu phàm mới rút cuộc rời mở tay ra chỉ lông mày lại không chút nào giãn ra chi ý như thế nào âu dương minh nguyệt thấp giọng hỏi Tiêu phàm trầm ngâm, nói, lấy Âu Dương Tông chủ tu vi cảnh giới, một viên liệt dương đan quyết không đến mức tạo thành hậu quả như vậy. Nếu như ngươi cho ta kia trương đan phương không sai đan phương không sai Âu Dương Minh Nguyệt đơn giản đáp. Âu Dương Minh Hạo nhìn Âu Dương Minh Nguyệt một chút, liệt dương đan chính là hạo thiên tông bí truyền lớn bổ linh đan, dược lực chi bá đạo, không cùng luân so. Lịch đại trưởng giáo tổ sư đều từng nhiều lần khuyên bảo đệ tử bản môn, trừ phi nguyên dương chi khí tổn hao nhiều, nguy hiểm sinh mệnh, mới có thể lấy Liệt Dương Đan bồi bổ, nếu không hiệu quả sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Chính là bởi vì Liệt Dương Đan dược lực bá đạo dị thường, đồng thời dược hiệu cũng cực mạnh, Liệt Dương Đan Đan Phương từ trước đều nắm giữ tại Hạo Thiên Tông trọng yếu nhất mấy tên nhân vật đầu não trong tay, tuyệt không truyền cho người ngoài. Âu Dương Minh Nguyệt lại đem Liệt Dương Đan Đan Phương truyền cho Tiêu Phàm. Bất quá Âu Dương Minh Hạo không nói gì thêm, đã muốn mời Tiêu Phàm chữa bệnh cho hắn, cái này Liệt Dương Đan luôn luôn không thể đối lang trong bảo mật không phải liệt dương đan, này sẽ là cái gì? Âu Dương Minh Nguyệt hỏi, tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lại vẫn luôn rơi vào Âu Dương Minh Hảo trên thân, nhẹ nói. Xin thứ cho tiêu mỗ nói thẳng, Âu Dương Tông chủ thể nội, có khác một cỗ cường đại đến cực điểm trí dương chi lực. Cỗ này trí dương chi lực, cùng Âu Dương Tông chủ bản thân tu luyện đến dương thần lôi, cùng loại đồng nguyên, nhưng tuyệt không phải xuất từ một người. Hạo Dương xá lợi, tiêu phàm lời còn chưa nói hết, Âu Dương Minh Nguyệt liền lên tiếng kinh hô, Gắt gao tiếp cận Âu Dương Minh Hạo, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Âu Dương Minh Hạo cũng giống vậy mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lại tránh đi Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt, chỉ nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phàm, phảng phất muốn nhận thức lại người này như. Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt, cho thấy phải đối với mình Trần Bệnh cực có tự tin. "Đại ca, người đem Hạo Dương xá lợi nuốt rồi?" Chốc lát, Âu Dương Minh Nguyệt hỏi, tận lực thấp giọng, tựa hồ sợ người khác nghe tới. Kỳ thật đây chỉ là một vô ý thức động tác đủ thấy Âu Dương Minh Nguyệt chấn kinh chi rất. Ừm Âu Dương Minh Hạo khẽ gật đầu một cái, sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt cũng từ Tiêu Phàm trên mặt rời, cũng không cùng Âu Dương Minh Nguyệt đối mặt. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Minh Nguyệt vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Minh Nguyệt, cái gì là Hạo Dương xá lợi? Tiêu Phàm lại không chịu được hỏi. Âu Dương Minh Hạo ánh mắt lại quét tới, hiển nhiên Tiêu Phàm một tiếng này Minh Nguyệt để hắn có chút không quen. Âu Dương Minh Nguyệt lại không lo được những này, do dự một chút mới lên tiếng. Hạo Dương xá lợi là bản môn đời trước tổ sư sau khi ngã xuống, lưu lại xá lợi từ tiêu phàm kinh ngạc hỏi. Mỗi một vị tổ sư sau khi ngã xuống, đều sẽ có xá lợi tử lưu lại. Không phải Âu Dương Minh Nguyệt lắc đầu liên tục, chỉ có vẫn lạc tại độ kiếp thiên lôi phía dưới ngộ linh kỳ tổ sư, mới có xá lợi tử lưu lại. Căn cứ điển tịch ghi chép, Hạo Thiên Tông lập phái đến nay, hết thảy chỉ sinh ra qua ba viên Hạo Dương xá lợi, lưu truyền đến chúng ta thế hệ này, thì chỉ còn lại có thạc quả cận tồn một viên cuối cùng ngộ linh kỳ tổ sư độ lôi kiếp lưu lại. Tiêu phàm tự lẩm bẩm trong đầu đã có chút minh bạch. Tại hạ cùng giao diện tiến dài đến ngộ linh kỳ về sau, những lão quái vật này chỉ có ba con đường có thể đi, nó một tiếp tục dũng mãnh tinh tiến vào, tiến dài đến ngộ linh hậu kỳ, thuận lợi phi thăng, tiến về huyền linh thượng giới, chứng đạo vĩnh sinh. Hai thì là tự biết tiến dài vô vọng, cưỡng ép dẫn động phi thăng lôi kiếp, hy vọng có thể lấy không đủ ngộ linh hậu kỳ tu vi, phi thăng lên giới, theo đuổi trong cõi u minh một tuyến cơ duyên. Loại phương pháp này người thành công 10 bên trong vô một, chỉ có thể là đụng đại vận. Thứ ba thì là khó tin cậy nhất, cũng là nguy hiểm nhất, đó chính là lén qua. Cùng loại thứ hai đồng dạng, đều là cũng không còn cách nào tiến thêm một bước mộ linh sơ kỳ hoặc là trung kỳ tu sĩ, thậm chí ngay cả cưỡng ép dẫn động phi thăng lôi kiếp đều làm không được, chỉ có thể tìm kiếm yếu kém tọa độ không gian, lấy phi thường thủ pháp xé rách hư không, mượn nhờ không gian chi lực lén qua đi huyền linh thượng giới. Loại phương thức này, so loại thứ hai xác suất thành công thấp hơn, cơ hồ liền chưa nghe nói qua ai thành công qua. Đương nhiên, nếu là thật thành công, đã đi huyền linh thượng giới, cũng không tiếp tục từng cùng hạ giới liên lạc qua, người hạ giới cũng không cách nào biết được hắn là thành công hay là vẫn lạc tại không gian phong bạo phía dưới. Bất quá lưu tại hạ giới vốn mệnh đăng, đều không ngoại lệ, đều dập tắt. Về phần đến cùng là bởi vì vẫn lạc mà dập tắt, hay là bởi vì giao diện ngăn trở chi lực mà dập tắt, vậy liền không người biết được. Hạo Thiên Tông những này cưỡng ép dẫn động phi tham lôi kiếp tiền bối tổ sư, vẫn lạc tại thiên lôi phía dưới, khẳng định là đầy ngập không cam lòng, vẫn lạc thời điểm, đem toàn thân tàn dư sinh mệnh tinh hoa, đều áp xúc tại một chỗ, hồi phi yên diệt về sau, liền sẽ có xá lợi tử lưu lại. Loại này xá lợi tử bên trong, tự nhiên chứa khổng lồ sinh mệnh tinh hoa cùng mãnh liệt trí dương chi khí, ngược lại là cùng ngân dược lôi bằng nội đan có chỗ tương tự. Đại ca, người không phải đã đáp ứng ta, tuyệt không đánh xá lợi tử chủ ý a. À. Âu Dương Minh Nguyệt chất vấn, ngữ khí đã có chút không vui. Âu Dương Minh Hạo khe khẽ thở dài, nói, tiểu muội, lôi kiếp chính người cũng trải qua, tại tình hình như vậy phía dưới, đừng bảo là xá lợi tử, liền xem như một cọng rơm, cũng một mực nắm chặt Âu Dương Minh Nguyệt lập tức nghẹn lời. Nếu như nói, chính nàng không có trải qua ngộ linh kỳ lôi kiếp, còn có lời nói, tự mình trải qua về sau, xác thực không tốt phản bác. Âu Dương Minh Hạo nói không sai, sống còn, mặc kệ là cái gì cấm kỵ phương pháp, đều không lo được nhiều như vậy. Nếu không phải như thế, nàng cùng tiêu phàm ở giữa, cũng sẽ không đi cho tới bây giờ một bước này. Tiêu phàm nhíu mày nói, Âu Dương Tông Chủ, quý tông vị tiền bối này tổ sư, tu vi cực cao, xá lợi tử bên trong ẩn chứa trí dương chi lực, cực kỳ cường đại, đồng thời tràn ngập oán hận chi ý. Lúc ấy cố nhiên có thể giúp người thuận lợi vượt qua lôi kiếp, nhưng cỗ này oán khí cùng trí dương chi lực cùng một chỗ, bây giờ đã ở trong cơ thể ngươi mọc dễ. Muốn triệt để loại trừ, trừ phi tông chủ tu vi cảnh giới, có thể so năm đó vị tiền bối kia tổ sư càng tài cao hơn đi Âu Dương Minh Hạo khóe miệng, liền run rẩy một chút, ánh mắt trở nên rất âm lãnh. Lấy hắn tình hình dưới mắt, muốn tiến thêm một bước, kia là muôn vàn khó khăn, nói thế nào siêu Việt Nam đó vị tiền bối kia tổ sư. Có thể rất mạnh mẽ dẫn động phi thăng lôi kiếp, đa số đều là mộ linh trung kỳ siêu cấp đại cao thủ, bình thường mộ linh sơ kỳ tu sĩ, ép căn bản không hề dạng này năng lực, chỉ có thể tìm kiếm nghĩ cách lén qua. Nếu như không thể loại trừ thể nội oán khí cùng dị chủng trí dương chi lực, Âu Dương Minh Hạo cả đời đều khó mà lại có tất tiến vào. Chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác? Âu Dương Minh Nguyệt hỏi, có tiêu phàm lập tức đáp, giọng nói vô cùng nó chắc chắn. Người nói nói chuyện chính là Âu Dương Minh Hạo, không phải Âu Dương Minh Nguyệt, đủ thấy vị này Hạo Thiên Tông chủ cũng không bình tĩnh. Cho dù ai ở thời điểm này nhìn thấy hy vọng, đều sẽ không bình tĩnh. Tiêu phàm gật gật đầu, chậm rãi nói, lấy tiêu mộ ý kiến, muốn trị tốt tông chủ bệnh chứng này, có ba sách có thể dùng ồ. Lần này, ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt đều có chút phân chấn. Lại còn có ba sách có thể dùng, hạ sách chính là dùng trí âm chi vật, cưỡng ép chân áp trí dương chi khí, lại lấy thần hồn chi lực, đối kháng oán khí ăn mòn. Chậm rãi vượt qua tháng ngày, có thể đỉnh một ngày coi như một ngày tiêu phàm không chậm không nhanh nói, mặc dù không có nói rõ, cũng hiểu được nói cho Âu Dương Minh Hạo, người trước mắt chọn lựa phương pháp, chính là hạ sách nhất, chỉ có thể gánh một ngày tính một ngày. Muốn chuyển biến tốt đẹp, cơ bản hào không khả năng. Âu Dương Minh Hạo liền buồn bực một chút, trên thực tế hắn tiến dài về sau, được tật xấu này, không ít tìm lang chung đến đây trần bệnh. Chỉ bất quá hắn cảnh giới thực tế quá cao, những cái kia lang chung cùng hắn cách biệt quá xa, ngay cả chứng bệnh đều đoán không được, liền càng chưa nói tới dùng thuốc trị liệu. Mà Hạo Thiên Tông còn phải nghiêm khắc phong tỏa tin tức này, quyết không thể để bên ngoài người biết được tông chủ thân thể khó chịu. Cái này lấy trí âm chi vật trấn áp trí dương chi khí biện pháp, hay là một tên lão lang chung nói ra, Âu Dương Minh Hạo cảm thấy có lý, liền là dựa theo này mà đi, cũng là thu được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Tại tiêu phàm nói đến, đây cũng là ngốc nhất biện pháp. Kia trung sách đâu, Âu Dương Minh Nguyệt hỏi, trung sách liền tương đối bá đạo, mà lại tương đối mạo hiểm. Chính là lấy mạnh nhất kỳ hàn chi vật, cưỡng ép loại trừ trí dương chi khí. Phương pháp này, nhìn như đơn giản, lại có thật nhiều không xác định chỗ. Nó một là như vậy trí âm trí hàn chi vật, 10 điểm khó tìm, bình thường đều giấu tại loại này kỳ tuyệt hiểm tuyệt chỗ. Hai thì là dược tính lượng thuốc không dễ khống chế, dùng thiếu vô sự vô bổ, dùng nhiều thì sẽ làm bị thương đến bản nguyên Âu Dương Minh Hạo có chút nhíu mày. Âu Dương Minh Nguyệt lại nói, cực hàn băng phượng hoa, tiêu phàm gật gật đầu, nói, cực hàn băng phượng hoa có thể dùng, nhưng ít nhất cũng phải cùng 100 năm về sau hắn đã đem cực hàn băng phượng hạt giống hoa tại Nam Cực Tiên Ông Linh Dược Vườn bên trong, loại này đến từ Huyền Linh Thượng Giới kỳ hoa, ít nhất cũng phải 10.000 năm dược tính mới có thể dùng. Nam Cực Tiên Ông Linh Dược Vườn cố nhiên hữu Nghịch Thiên Công hiệu, lấy gấp trăm lần tốc độ thúc, cũng cần trăm năm trở lên. Âu Dương Minh Hạo nói, nguyện nghe thượng sách, thượng sách cũng đơn giản, ta vì tông chủ điều phối hai loại đan dược, một chủ điều hòa âm dương, hai chủ loại trừ oán khí tông chủ mỗi nửa năm luyện hóa một viên, một giáp chi công. Nhưng cơ bản hóa tận tông chủ thể nội oán khí, sắp xếp như ý âm dương, khỏi hẳn như lúc ban đầu tiêu phàm nhẹ nói, ngữ khí 10 điểm bình tĩnh, cho thấy phải đối với mình điều phối đan dược rất có lòng tin. Một giáp, Âu Dương Minh Hạo cùng Âu Dương Minh Nguyệt đồng thời nói. Đúng, đồng thời cái này 60 năm ở giữa, tông chủ muốn bế quan không ra, nhất định không thể cùng người động thủ luận bàn, để tránh phí công nhọc sức Âu Dương Minh Hạo trầm ngâm, sắc mặt âm tình bất định. Tiêu Phàm nói thượng trung hai sách, đều có ưu khuyết, lại các có phong hiểm, không có biện pháp tốt hơn sao. 60 năm thực tế quá dài, như tại bình thường cũng liền thôi, dưới mắt thất giả giới ma tộc đại quân đã đặt ở nguyên linh giáo bên kia. Một khi nguyên linh giáo, huyền âm giáo cùng chân vũ môn ngăn cản không nổi, chiến hỏa khoảnh khắc liền sẽ đốt tới chúng ta nơi này Âu Dương Minh Nguyệt nhíu mày nói. Bọn hắn đi hướng địa cầu khoảng thời gian này, Nam Châu đại lục chiến cuộc, chính tại tiếp tục chuyển biến xấu. Bắc Minh chi địa mấy hồ đã hoàn toàn luân hãm, Nguyên Linh giáo đã trở thành chống lại thất giả giới đại quân chủ lực, bại lui xuống tới Huyền Âm giáo cùng chân vũ môn từ bên cạnh nghiệp trợ, ba đại tông môn tạm thời kết thành đồng minh, kiệt lực ngăn cản ma quân. Tăng thêm cái khác các đại phái chi viện lực lượng, song phương đã đại chiến mấy lần, lẫn nhau có thắng bại, nhưng tổng thể đến nói, Nam Châu đại lục bên này ở vào thủ thế. Không gian thông đạo triệt để ổn định về sau, thất giả giới đại quân ngay tại liên tục không ngừng bắn tới, Nam Châu đại lục gặp phải áp lực, càng ngày càng là nặng nề, các nơi chiến hỏa liên miên không ngừng, trên cơ bản đã toàn diện khai chiến. Đại tên nước đại triệu quốc đại ninh quốc đại trần nước cái này tu chân văn minh cường thịnh nhất địa khu, cũng rất khó lại trở thành thế ngoại đào nguyên, tùy thời phải đối mặt đại chiến. Lúc này, hạo Thiên Tông Tông chủ thật không có 60 năm thời gian đến dù bận vẫn ung dung dưỡng bệnh. 60 năm không thể cùng người giao thủ, đối Âu Dương Minh hạo đến nói, đối cảnh thời điểm rất có thể chính là trí mạng trói buộc. Tiêu Phàm cũng trầm ngâm, nói, biện pháp tốt hơn không phải là không có ta chỉ lo lắng chưa hẳn có thể tìm được nhiều như vậy giúp đỡ âu dương minh hạo mừng rỡ lập tức hỏi ngươi muốn cái gì dạng giúp đỡ trong bất chi bất giác hắn đối tiêu phàm hoài nghi đã sớm ném đến lên chín tầng mây tiêu phàm nói đều muốn ngộ linh kỳ đồng đạo tu vi càng cao càng tốt ít nhất phải năm người trở lên âu dương minh hạo cùng âu dương minh nguyệt đồng thời nhíu mày hỏi tại sao phải nhiều như vậy ngộ linh kỳ đồng đạo tương trợ tiêu phàm chậm rãi nói ta cần những này đồng đạo một cùng ra tay, đem tông chủ thể nội dị chủng trí dương chi khí, một chút xíu rút ra. Cái này dị chủng trí dương chi khí, chính là hạo thiên tông tiền bối tổ sư tất cả, lại đã tiến vào tông chủ thể nội, rút ra về sau tán chi thể bên ngoài, là không thực tế. Chỉ có thể từ mấy vị kia đồng đạo tự thân tiếp nhận, lại phụ chi lấy đan dược, chậm rãi luyện hóa hết Âu Dương Minh Nguyệt nói. Như thế nói đến, mỗi vị người xuất thủ, trên thực tế đều cần tiêu hao mình chân nguyên. Đúng vậy, Tiêu Phàm nói ra biện pháp này, nói trắng ra chính là mời những người khác giúp Âu Dương Minh Hạo cùng một chỗ chia sẻ. Chỉ bất quá cái này dị trùng chân nguyên hung hiểm, tu sĩ cấp cao ai cũng trong lòng hiểu rõ, không cẩn thận liền sẽ dây dưa ở trong cơ thể mình, khó mà hóa giải, cuối cùng diễn biến thành họa lớn trong lòng. Không phải quá mệnh giao tình, ai nguyện ý vì người khác mạo hiểm như vậy. Nếu như là cấp bậc hơi thấp một chút tu sĩ, cũng là không khó tìm, nhưng mà Tiêu Phàm chỉ rõ muốn ngộ linh kỳ tu sĩ mà lại tu vi càng cao càng tốt, phạm vi này liền thực tế áp xúc quá tiểu. Toàn bộ Nam Châu Đại Lục có thể có bao nhiêu mộ linh lão tổ. Cơ hồ mỗi một vị đều là một phái chi tôn, trong lúc đại chiến thời điểm, ai không muốn vì tài sản của mình tính mệnh suy nghĩ, không muốn vì tông môn của mình muôn vàn đệ tử suy nghĩ. Tiêu phàm cũng biết cái này độ khó quá lớn, cho nên ngay từ đầu ép căn bản không hề nói ra. Kỳ thật muốn trị tốt Âu Dương Minh Hạo cái bệnh này, còn có một cái biện pháp có thể dùng, đó chính là trắng trợn giết chóc thông qua điên cuồng giết chóc, đem thể nội dị trùng chân nguyên thả ra ngoài, đem trầm tích oán khí triệt để hóa giải mất, mặc dù không thể dễ đứt, nhưng cũng là cái biện pháp tốt. Nhưng mà biện pháp như vậy, tiêu phàm là tuyệt sẽ không nói ra. Ta tính một cái Âu Dương Minh Nguyệt không chút do dự nói. Phương Thánh Nhân cùng Trần Trưởng Giáo nơi đó, nếu như hiểu chi lấy lý, lấy tình động, có lẽ cũng có thể có mấy phân hy vọng. Phương Thánh Nhân là Thái Thượng Tông Tông Chủ, Trần Trưởng Giáo tự nhiên chỉ là Thái Cực Môn Trần Trường Khánh hai vị này đều là thập đại chính đạo tông môn đứng đầu một phái, cũng là truyền ngôn bên trong đã sớm đặt chân ngộ linh kỳ cao dai nhất đại năng. Chỉ bất quá, mọi người mặc dù cùng ở tại Nam Châu Đại Lục Đông Bắc một góc tu luyện, ngày bình thường lại rất ít lui tới, ba đại tông môn quan hệ trong đó, cũng không mật thiết, căn bản là nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ bỗng nhiên hướng bọn hắn hai vị phát ra dạng này mời, tỷ lệ thành công thực tế không cao. Chỉ có thể hy vọng bọn họ nhìn tại đại chiến bộc phát, cần liên thủ nhất trí đối kháng thất giả dạ giới phân thượng, có lẽ nguyện ý làm viện thủ. Về phần thù lao, tự nhiên khỏi cần nói phải, tất nhiên muốn dâng lên lễ vật tốt nhất. Âu Dương Minh Hạo trầm giọng nói, Hoàng Tuyền chân quân năm đó cùng ta còn có mấy phân giao tình, ta có thể thử một chút, mời hắn đến Hạo Dương thành làm khách Hoàng Tuyền thần điện Hoàng Tuyền chân quân. Lúc này đến phiên Âu Dương Minh Nguyệt giật mình, Tiêu Phàm cũng cảm thấy kinh ngạc, Hoàng Tuyền thần điện tại Nam Châu đại lục cũng là đại danh đỉnh đỉnh, chính là là ma đạo 10 đại tông môn một trong, thế lực chi lớn, đủ để sắp xếp tiến vào trước năm. Mỗi một thời đại hoàng tuyển thần điện chi chủ, đều bị tôn xưng là hoàng tuyển chân quân. Tại ma nói trong tông môn, hoàng tuyển thần điện làm việc cực kỳ tả ác, khiến người nghe mà biến sắc, từ trước bị chính đạo nhân sĩ chỗ căm hận. Ai ngờ danh xưng chính đạo 10 đại tông môn chi chủ hạo thiên tông chủ, vậy mà cùng hoàng tuyển chân quân vô cùng có giao tình. Âu Dương Minh Hạo đã ngay trước tiêu phàm mặt nói như vậy, chỉ ít cũng có tám thành trở lên nắm chắc, có thể mời được đến Hoàng Tuyền chân quân. Ừm Âu Dương Minh Hạo khẽ vuốt cầm không có làm nhiều nửa câu giải thích. Hắn cùng Hoàng Tuyền chân quân ở giữa giao tình, vốn là cực kỳ cơ mật, bây giờ tại Tiêu Phàm người ngoài này trước mặt nói ra, đã là bất đắc dĩ, về phần cái này giao tình đến cùng làm sao tới, vậy liền không cần giải thích. Âu Dương Minh Nguyệt lập tức đem việc này dứt bỏ, nói. Liền coi như bọn họ ba vị đều chịu ra tay, cái kia cũng còn kém một vị thử một chút chân vũ thần quân như thế nào. Chân vũ thần quân chính là chân vũ môn trưởng giáo chân nhân. Âu Dương Minh Hạo lắc đầu, nói, chân vũ thần quân mặc dù nhiều năm trước liền đã bế quan, nhưng lại không được đến hắn đã tiến giai tin tức xác thật, lần này cùng thất giả giới đại chiến, cũng không thấy hắn lộ diện. Chân vũ môn cố nhiên cũng là chính đạo 10 đại tông môn một trong, uy trấn bắc địa, thế lớn vô so, nhưng không thấy phải mỗi một thời đại trưởng giáo chân nhân đều có thể tiến giai ngộ linh kỳ. Chiếu tình lý đến phân tích, nếu như chân vũ thần quân đã tiến dài thành công như vậy tại giao diện đại chiến bên trong lẽ ra lộ diện đối phấn chấn chân vũ môn sĩ khí cực kỳ trọng yếu mà lại coi như chân vũ thần quân tiến dài thành công bây giờ đại chiến say xưa chân vũ môn gặp phải như thế áp lực cực lớn hắn thân là đứng đầu một phái cũng sẽ không tùy tiện rời đi bản môn vì những tông môn khác thủ lĩnh cam mạo kỳ hiểm nếu như chỉ kém một vị lời nói đến lúc đó tại hạ cũng miễn cứng có thể góp đủ số ngay tại Âu Dương Minh Nguyệt huynh muội hai người nhíu mày trầm tư, không biết hẳn là lại mời ai thời điểm, Tiêu Phàm bỗng nhiên nói. Có nắm chắc, Âu Dương Minh Nguyệt lập tức hỏi, ánh mắt có chút lo lắng. Chủ yếu vẫn là vì Tiêu Phàm lo lắng, đây cũng không phải là nói đùa, Tiêu Phàm lại cao minh, chung quy còn dừng lại tại Nguyên Anh kỳ. Một nước vô ý, vì dị trùng chân nguyên gây thương tích, coi như 10 điểm hỏng bét. Vô cực môn trọng trấn hùng phong hy vọng, lập tức mắc cạn. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, ra hiệu nàng không cần lo lắng, nói. Có thể thử một chút nói, nhẹ nhàng sờ đụng một cái trên ngón tay xanh biết tạo hóa giới. Có tạo hóa giới tương trợ, làm như thế nguy hiểm kỳ thật cũng không lớn. Tạo hóa giới thần kỳ, vượt xa khỏi đại đa số người ngoài ý liệu. Sau mấy tháng, tiêu phàm tại hạo dương điện nhìn thấy nghe tiếng đã lâu mấy vị siêu cấp cao thủ. Phương Thánh Nhân, Trần Trường Khánh cùng Hoàng Tuyển Trân Quân. Mặc dù Âu Dương Minh Hảo sẽ gặp địa điểm liền định tại Hảo Thiên Tông Tổng Đàn, định tại cấm chế trùng điệp Hảo Dương Điện bên trong, tam đại ngộ linh kỳ cao thủ hay là không chút do so dự, nhanh nhẹn đến đây. Đến bọn hắn bây giờ thân phận địa vị, tự tin như vậy vẫn phải có. Huống hồ Âu Dương Minh Hảo gì ngang phần, như thế nào lại náo hoa dạng gì mê hoặc. Chờ bọn hắn nhìn thấy Âu Dương Minh Hảo về sau, hay là lấy làm kinh hãi. Mặc dù nói, Âu Dương Minh Hảo cùng Phương Thánh Nhân, Trần Trường Khánh ngày bình thường cũng không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng mọi người cùng ở tại Nam Châu Đại Lục Đông Bắc Địa Khu, đều đều là một phái chi tôn, dĩ vãng cũng trải qua thường gặp mặt. Thấy Âu Dương minh hạo khí sắc, hay là hoàn toàn ra khỏi hai vị giáo tôn ngoài ý liệu. Ba đại cao thủ đều có các có đặc điểm. Thái Thượng Tông Tông Chủ Phương Thánh Nhân, ước chừng khoảng 40 năm tuổi, dưới hàm ba tròm dâu dài, đen nhánh bóng loáng, đạo môn cách ăn mặc, cho người cảm giác huy phong lẫm liệt, khí độ khinh người, lại tại huy trong gió thoảng qua lộ ra một tia nho nhã khí quyển thái cực môn trưởng giáo Trần Trường Khánh, lại là đầu bạc dâu bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, điển hình hạc phát đồng nhan, thần thái hiền lành, hòa ái dễ gần, người không quen thuộc thấy, nhất định sẽ đem hắn xem như là nhà bên đại gia, ai có thể nghĩ đến, đây là uy trấn thiên hạ thái cực môn đương đại trưởng giáo chân Nhân. Hoàng tuyền chân quân tướng mạo kỳ lạ nhất, một bộ hoàng hồ tử đặc biệt làm người khác chú ý, đem một nửa mặt đều che khuất, để người gặp một lần phía dưới, cũng chỉ chú ý hắn bộ này màu vàng dâu quai nón, đối trên mặt hắn cái khác đặc thù cơ bản hoàn toàn xem nhẹ. Hoàng Tuyền chân quân quần áo cách ăn mặc, cũng cùng Âu Dương Minh Hạo, Phương Thánh Nhân, Trần Trường Khánh rõ ràng khác biệt, toàn thân áo đen, lộ ra âm u tính mịch khí âm hàn. Phảng phất quả nhiên là tới từ địa ngục Hoàng Tuyền phán quan, câu hồn đoạt phách. Tiêu Phàm thần niệm chi lực nhô ra, thầm kinh hãi. Ở đây năm vị ngộ linh kỳ cao thủ, luận công lực thâm hậu, lại còn là thủ đẩy Hoàng Tuyền chân quân. Mặc dù Trần Trường Khánh tuổi tác dài nhất, cùng Hoàng Tuyền chân Quân đồng dạng. Đều đã đạt đến tại ngộ linh sơ kỳ đại thành cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạp tiến vào trung kỳ, nhưng cho người cảm giác, lại là Hoàng Tuyền chân Quân càng thêm nguy hiểm, sức chiến đấu càng mạnh mấy phân. Cái này hoàn toàn là căn cứ vào tiêu phàm trực giác. Phương Thánh Nhân cùng Trần Trường Khánh nhìn thấy Âu Dương Minh Hạo về sau, cứ việc kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm. Chỉ là khách khí hàn huyên vài câu, Hoàng Tuyền chân Quân lại sau nghi nhân lại rất không cao hứng nói làm sao hơn 100 năm không gặp, liền làm thành bộ dạng này rồi. Vì cái gì không còn sớm nói với ta, từ cái này trong giọng nói, đủ thấy quan hệ của hai người tuyệt không tầm thường. Vừa nhận được Âu Dương Minh Hạo phong thư, liền là đêm tối đi gấp chạy tới. Ở xa Tây Thùy Chi Địa, lại cùng sát phách hàng xóm Phương Thánh Nhân Trần Trường Khánh gần như đồng thời đuổi tới, cũng có thể thấy hai người quan hệ mật thiết một trong ban. Một vị là chính đạo mười đại tông môn một tông chi chủ, một vị là ma đạo mười đại tông môn một phái chi tôn thật không biết bọn hắn lúc trước đến cùng cộng đồng kinh lịch cái gì, vậy mà kết xuống thâm hậu như thế hữu nghị. Phương thánh nhân cùng Trần Trường Khánh trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cũng vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, không chút nào đem loại này kinh ngạc đưa đến trên mặt tới. Dù sao đến bọn hắn bây giờ thân phận địa vị, cái gọi là chính ma chi phân cũng không cùng bình thường đệ tử cấp thấp lý giải đồng dạng. Những năm gần đây, Nam Châu đại lục có chút bình tĩnh. Chính ma hai đạo ở giữa, vẫn chưa phát sinh đại quy mô xung đột lẫn nhau đều không có kết xuống huyết hải thâm cừu, chính đạo cùng ma đạo khác nhau, vốn cũng không phải là như vậy phân biệt rõ ràng. Liên phương thánh nhân cùng Trần Trường Khánh, cũng không ít cũng không phải là xuất thân chính đạo danh môn bằng hữu Huống chi bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, người một nhà nội bộ hay là không muốn tái sinh ngăn cách cho thỏa đáng, cũng nên nắm tay lại đến, nhất trí đối ngoại, đánh thắng trận này giao diện đại chiến lại nói. Thấy Hoàng Tuyền chân quân chất vấn, Âu Dương Minh Hạo không khỏi cười khổ một tiếng, nói ta cái bệnh này, dựa vào lực lượng một người là rất khó trừ tận gốc, cần gì phải trêu đến ngươi lo lắng. Hừ, Tổng cũng muốn nói cho ta biết, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp hoàng tuyển chân quân hay là vô cùng không vui. Âu Dương Minh Hạo chỉ là cười cười, cũng không nói nhiều. Hoàng tuyển chân quân lúc này mới xoay người, hướng phương thánh nhân, Trần Trường Khánh, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người chắp tay chào, xem như bắt chuyện qua, đối một bên tiêu phàm, lại là làm như không thấy. Xem ra người này liền là tính khí như vậy, Tiêu Phàm cảnh giới thấp nhất, hắn liền một điểm không để trong lòng, hơn phân nửa đem Tiêu Phàm xem như Âu Dương Minh hảo vãn bối đệ tử. Hắn mặc dù có chút vô lễ, phương thánh nhân cùng Trần Trường Khánh lại không dám thất lễ, nheo nhao ôm quyền hoàn lễ, hàn huyên khách khí vài câu. Hoàng Tuyền chân quân ánh mắt rơi thẳng vào Âu Dương Minh nguyệt trên thân, trên dưới dò xét thêm vài lần, khẽ gật đầu, nói: "Ừm, um, không sai, không nghĩ tới người cũng tiến dai. Mà lại tình hình của ngươi, tựa hồ lớn hơn ngươi ca phải tốt hơn nhiều." đến dương thần lui chuyển đổi thành trí âm chi lực. Đến cùng là có loại nào kỳ ngộ, xem ra người này đối hạo thiên tông tình huống coi là thật rõ như lòng bàn tay, chẳng những cùng Âu Dương Minh hạo quan hệ mật thiết, đối Âu Dương Minh Nguyệt tình hình đều như vậy quen thuộc. Âu Dương Minh Nguyệt cười cười, nói, đây đều là ngoại tử công lao, ta đụng phải một vị tốt lang trung ai là lang trung. Cái này hậu sinh a, à. hắn là ngươi song tu bạn lữ, hoàng tuyền chân quân hai mắt phung mạnh, lập tức liền nắm chặt tiêu phàm cũng là hảo nhãn lực, ở đây chính là mấy người như vậy, dù sao Âu Dương Minh Nguyệt thân phận không thể coi thường, nhược quả nàng song tu bạn nữ là Phương Thánh Nhân hoặc là Trần Trường Khánh, vậy dạng này lớn tin tức, nhất định cũng sớm đã truyền khắp Nam Châu đại lục tu chân giới, hắn hẳn là lấy được hạ nhân bẩm báo. Mà lại, theo lý sẽ tổ chức thịnh đại song tu đại điển, Âu Dương Minh Hạo muốn mời hắn đến đây xem lễ. Lại nói, từ Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt bên trong cũng có thể nhìn ra được nàng cùng phương thánh nhân Trần Trường Khánh không có chút quan hệ nào. Kia cũng chỉ còn lại có một cái tiêu phàm, tiêu phàm mỉm cười, vừa chắp tay, đang muốn nói chuyện, Âu Dương Minh Hảo đã đoạt tại trước, mở miệng nói ra. chân Quân cẩn thận, vị này tiêu phàm đạo hiếu, là ta tiểu muội song tu bạn lữ, cũng là vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân thái độ sớm đã cùng lần đầu nhìn thấy tiêu phàm thời điểm khác biệt quá nhiều. Vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân, dù là hoàng tuyền chân quân vẫn luôn tùy tiện, nghe lời này cũng giật nảy cả mình, trợn tròn con mắt. Phô cực môn lúc nào nặng mở sơn môn rồi, đây mới thực sự là đại sự, đủ để cho toàn bộ Nam Châu đại lục tu chân giới đều rất là chấn động đại sự. Ngàn năm trước kia, phô cực môn là hoàn toàn xứng đáng Nam Châu đại lục chính đạo thứ nhất tông, thậm chí bị cho rằng là Nam Châu đại lục quy mô lớn nhất siêu cấp tông môn, thanh thế chi thịnh, che lại danh xưng ma đạo thứ nhất tông cửu âm quốc. Xuống dốc ngàn năm về sau, năm đó đệ nhất đại tông bỗng nhiên nặng mở sơn môn, sao không khiến người cảm thấy ngoài ý muốn tiêu phàm cũng không đi so đo thái độ của hắn mỉm cười ôm quyền làm lễ nói đợi việc nơi này tiêu mỗ liền muốn đi trước đô lương thành trùng kiến vô cực sơn cửa còn xin chân quân đến lúc đó có thể bớt trước thì giờ tiến về xem lễ bỉ môn trên dưới cảm giác sâu sắc vinh hạnh ngược lại là cấp bậc lễ nghĩa chu đáo về phần đến lúc đó hoàng tuyền chân quân có đi hay không xem lễ vậy thì do phải hắn hắc hắc có chút y tứ Hoàng tuyền chân quân nhìn từ trên xuống dưới tiêu phàm, nhiều hứng thú dáng vẻ. Sớm đã có nghe đồn nói, vô cực môn muốn đông sơn tái khởi, có một tên kỳ tài ngút trời sẽ trở thành vô cực môn trung hưng chi tổ, ta một mực đem liền nghe cũng không thể nào tin được. Như thế nói đến, cái tin đồn này hay là thật rồi. Vô cực môn vị này trung hưng chi tổ, liền muốn ứng ở trên người của ngươi. Hơn nghìn năm không có vô cực môn tin tức, tu chân giới cơ hồ đều muốn đem vô cực môn lãng quên rơi, chỉ là coi như trà dư tử hậu đề tài câu chuyện, ngẫu nhiên mới có thể nhắc lên. Không nghĩ tới ở đây nhìn thấy vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân. Nhược quả là tiêu phàm dạng này tự xưng, hoàng tuyền chân quân khẳng định là cho hai cái lão đại bạch nhãn cầu, ngay cả lời đều chẳng muốn nói nhiều một câu. Đây là rõ ràng sự tình, một cái như thế siêu cấp đại phái, đổ xuống dưới có lẽ chính là chuyện trong nháy mắt, muốn một lần nữa dựng lên, lại nói nghe thì dễ. Nhưng Âu Dương Minh Hạo trịnh trọng như vậy kỳ sự dẫn giới, vậy liền không phải bình thường. chí ít đại biểu cho, Hạo Thiên Tông sẽ dốc toàn lực ứng phó ủng hộ vô cực môn nặng dựng sơn môn. Về phần nguyên nhân, hơn phần nửa hay là bởi vì Âu Dương Minh Nguyệt cùng tiêu phàm song tu bạn lữ quan hệ, nhưng cũng có vì Âu Dương Minh Hạo mình dự định nhân tố ở bên trong. Mà huống hồ, tiêu phàm bản thân tu vi cũng tuyệt không thấp, lấy hoàng tuyển chân quân tầm mắt, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra, tại đồng bậc tu sĩ bên trong, tiêu phàm chỉ sợ là tài năng xuất chúng nhất, là thật chỉ kém một bước cuối cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đạp tiến vào ngộ linh kỳ trở thành cùng bọn hắn sóng vai một đời thiên kiêu hoàng tuyền chân quân thậm chí có cảm giác như vậy ngộ linh kỳ bình cảnh đối tiêu phàm có thể là không tồn tại chỉ cần tu vi cảnh giới đến tự nhiên mà vậy liền sẽ tiến dai tại sao lại có dạng này cảm giác cổ quái hoàng tuyền chân quân nhất thời cũng nghĩ không rõ lắm chân quân quá khen trung hưng tri tổ không dám nhận chỉ là vô cực môn mấy chục ngàn năm truyền thừa tinh hỏa không dứt tiêu phàm thẹn vì vô cực đệ tử liền nên khi vì bản môn dốc hết toàn lực tiêu phàm lần nữa ôm quyền không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói rất tốt đến lúc đó ta nhất định sẽ đi cổ động hoàng tuyền chân quân không thế nào do dự một ngụm liền đáp ứng phương thánh nhân mỉm cười nói lại không biết lão phu phải chăng có cái này vinh hạnh bị tiêu đạo hữu mời tiêu phàm bận biểu tức khom người nói phương tiền bối khách khí tiền bối nếu chịu đại giá quang lâm thiên tôn lĩnh bồng tất sinh huy phương thánh nhân là trừ cửu sư phụ tiêu phàm cùng trừ cửu là quá mệnh giao tình còn đã từng từng chiếm được Thái Thượng Tông che chở, đối phương Thánh Nhân, Tiêu Phàm tự nhiên là cung kính có thừa. Phương Thánh Nhân cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trần Trường Khánh, nói. Đạo huynh ý như thế nào? Trần Trường Khánh vuốt vuốt sâu trắng, mỉm cười nói. Nếu có được Tiêu Đạo hữu mời, Lão Hủ tự nhiên đích thân tới gây nên chúc Tiêu Phàm không khỏi đại hỷ. Lần nữa không người làm lễ, khách khí hướng Trần Trường Khánh nói lời cảm tạ. Có nhiều như vậy ngộ linh kỳ lão tổ tự mình có mặt, vô cực môn nặng dựng sơn môn điển lễ nhất định sẽ gây nên oanh động, lòng trọng vô so. Tốt, các ngươi vô cực môn sự tình, cũng nói đến không sai biệt lắm, chúng ta tâm sự chữa bệnh sự tình đi. Tiêu đạo hữu là lang trung, hoàng tuyền chân quân lập tức nói, sắc mặt của mọi người liền đều ngưng trọng lên, tại hạ sắc thực học qua chút trung y chi đạo, Âu Dương Tông chủ bệnh tình có chút phức tạp, cần chư vị cộng đồng xuất thủ mới có thể loại trừ bệnh căn. Tiêu phàm vội vàng nói, lập tức liền đem trị liệu của mình phương án nói thẳng ra hạo dương điện dưới mặt đất hơn trăm trượng hàn ngọc mật thất tiêu phàm cùng sáu người ngồi xếp bằng âu dương minh hạo ở giữa nó dư năm người ở riêng ngũ hành chi vị tại âu dương minh hạo hai tay thủ đoạn cùng với khác ba khu lớn trên huyệt suốt liên tục năm đầu trong suốt sợi tơ những sợi tơ này kỳ thật cũng không quá nhỏ chỉ là bởi vì trong suốt cho nên như ẩn như hiện nhìn kỹ lại liền có thể nhìn thấy tại sợi tơ bên trong không ngừng có khí thể lưu động sợi tơ một phía khác thì liền tại tiêu phàm Âu Dương Minh Nguyệt, Phương Thánh Nhân, Trần Trường Khánh cùng Hoàng Tuyền Trân Quân trên cổ tay. Sáu người đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, luôn luôn một từ. Nhìn như bình tĩnh bên ngoài đồng hồ phía dưới, Âu Dương Minh hạo thể nội dị chủng dương khí, xuyên thấu qua những sợi tơ này, liên tục không ngừng hướng xung quanh năm trong cơ thể con người rời đưa qua. Cái này dị chủng dương khí, nguồn gốc từ hạo thiên tông tiền bối tổ sư, tu vi cực cao, chỉ ít cũng ngộ linh trung kỳ trở lên, cho nên cái này dị chủng dương khí cũng đặc biệt bá đạo, hoàng tuyền chân quân bọn người thu nạp trôi qua về sau chỉ có thể ngạnh sinh sinh chậm rãi luyện hóa lại không thể rời ra ngoài thân thể đi tu vi hơi kém người căn bản là ngăn cản không nổi loại này cường đại dị chủng chân nguyên vừa tiến vào trong cơ thể mình lập tức liền chiếm cứ vị trí chủ đạo nếu như số lượng không nhiều như vậy lấy bản mệnh chân nguyên cưỡng ép bao khỏa chậm rãi luyện hóa cũng là còn có thể miễn cưỡng làm được thế nhưng tốn hao thời gian khẳng định thật dài hơi bất lưu thần liền sẽ biến thành họa lớn trong lòng cũng chỉ có cùng giai tu sĩ mới có dạng này năng lực, một chút xíu luyện hóa dị chủng chân nguyên dương khí. Đương nhiên, nếu có một vị ngộ linh trung kỳ thậm chí hậu kỳ siêu cấp đại năng thân tự xuất thủ, luyện hóa dị chủng chân nguyên tốc độ liền thực sự nhanh hơn nhiều. Nhất là ngộ linh hậu kỳ đại cao thủ, tu vi càng tại lưu lại xá lợi từ Hạo Thiên Tông tiền bối tổ sư phía trên, liền có thể trực tiếp nhất cử đem Âu Dương Minh Hạo thể nội dị chủng dương khí triệt để trấn áp xuống dưới, không cần hiện tại như vậy phiền phức. Chỉ bất quá tại dạng này dưới cùng giao diện, thiên địa linh khí không đủ. Ngộ linh kỳ tu sĩ đã là 10.000 có một, không biết bao nhiêu nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bên trong mới có thể trùng hợp có người đột phá bình cảnh, thành công tiến dai. Mà đặt chân ngộ linh kỳ về sau, tiến dai con đường càng là muôn vàn khó khăn, mỗi hướng về phía trước tiến vào bên trên một bước. Cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, hao phí bao nhiêu linh đan rượu dược. Cho nên ngộ linh trung kỳ trở lên tu sĩ, tại hạ cùng giao diện là thật phượng mau lân giác, không biết cần cỡ nào nghịch thiên vận khí, mới ngẫu nhiên có thể ra như thế một vị. Về phần ngộ linh hậu kỳ tu sĩ, đó là chân chính thiên tri kiêu tử, chẳng những muốn kỳ tài ngút trời. Mà lại muốn vô số cơ duyên xảo hợp, muôn vàn vận khí tập vào một thân, mới có thể đặt chân loại cảnh giới này. Ngàn vạn năm đến, không biết phải chờ thêm bao lâu, mới có thể xuất hiện một vị dạng này thiên kiêu. Chí ít tại Nam Châu Đại Lục, đã bao nhiêu năm chưa nghe nói qua có người độ phi thăng cướp. Dạng này đại năng, coi như còn có một vị hai vị tồn tại, cũng trăm phần trăm là tại động phủ mình bên trong bế quan, tuyệt bất quá hỏi ngoại sự. Đem mỗi một phút mỗi một giây thời gian, đều dùng tại độ phi thăng cướp công tác chuẩn bị bên trên, tuyệt sẽ không vì người khác tới lãng phí mình dù là một chút xíu thời gian. Chỉ sợ chỉ có giao diện đại chiến phát triển đến kịch liệt nhất thời điểm, mới có thể kinh động dạng này siêu cấp đại năng, mà dạng này đại năng giả một khi xuất thủ, cơ hồ chính là trung cực chi chiến. Đánh một trận kết thúc càn khôn khí vận. Trong động không nhật nguyệt, dần dần, có người khí tức trở nên hơi đường thô trọng chút. Là Âu Dương Minh Nguyệt, loại này biến hóa rất nhỏ, như tại bình thường, cơ hồ hoàn toàn không phát hiện được, nhưng ở đây, cho dù là một chút xíu cải biến, đều không thể gạt được những người khác thần niệm chi lực. Âu Dương Minh Nguyệt dù sao vừa mới đặt chân ngộ linh kỳ không lâu, luận công lực mạnh yếu, tại mấy vị ngộ linh kỳ tu sĩ bên trong, tự nhiên lấy nàng yếu nhất. Nhưng là, chậm đã, chẳng lẽ yếu nhất không phải là tiêu phàm A? duy nhất một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ngạnh sinh sinh lẫn vào, nghĩ cùng bọn hắn sánh vai cùng, là có chút quá miễn cưỡng. Kỳ quái là, tiêu phàm lại một mực hô hấp đều đặn, không nhúc nhích, mọi người thần niệm chi lực điều tra quá khứ, không có phát hiện bất luận cái gì không ổn, liền phảng phất hắn tại tự hành đả tọa điều tức. Mà Âu Dương Minh Hảo rõ ràng cảm giác được, tiêu phàm từ trong cơ thể hắn rút đi dị chủng dương khí, so sánh với cái khác mấy tên ngộ linh kỳ đại năng, không chút nào ít, thậm chí còn hơi nhiều một phân giản làm cho người ta khó có thể tin. Các vị đạo hiếu, tại hạ có chút phí sức, chúng ta tạm thời có một kết thúc, trước nghỉ ngơi một lát chốc lát, tiêu phàm chậm chậm mở miệng nói ra. Trong miệng nói là phí sức, người khác nhưng lại chưa ở trên người hắn phát giác được cùng loại triệu chứng. Rất rõ ràng, hắn nói như vậy nhưng thật ra là vì Âu Dương Minh Nguyệt lo lắng, muốn để nàng nghỉ ngơi một hồi. Mọi người theo lời thu công, Âu Dương Minh Hạo nói, làm phiền các vị đạo hiếu, tiểu muội không ngại sự tình a à. Âu Dương Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói, không ngại sự tình hoàng tuyển chân quân thở vào một hơi, mắt nhìn tiêu phàm, cười hắc hắc, nói. Tiêu đạo hiếu, người rất có ý tứ, chúng ta những lão gia hỏa này không nói, Nguyên Anh Kỳ trở xuống hàng tiểu bối, chỉ sợ không người là địch thủ của ngươi phương thánh nhân cùng Trần Trường Khánh mặc dù không có phụ họa theo đuôi, bất quá nhìn trên mặt bọn họ thần sắc, cũng là rất tán thành. Tiêu phàm cười cười, nói, chân quân quá khen, Kỳ thật tại hạ chỉ là mưu lợi mà thôi lời này ngược lại cũng không phải khiêm tốn, hắn đúng là mượn nhờ lôi bằng nội đan cùng tạo hóa giới chi lực. Trong cơ thể hắn tình hình, cùng Âu Dương Minh Hạo rất có chỗ tương tự, Âu Dương Minh Hạo là dị chủng trí dương chân khí sở hoạt, mà trong cơ thể hắn thì càng thêm hỏng bét, lại có nửa viên kiệt ngạo bất tuần trời sinh thánh linh nội đan. Mặc dù bình thường không tùy tiện phát tác, nhưng mỗi lần phát tác lại đủ để cho tiêu chân nhân luống cuống tay chân. Kinh lịch hai lần phát tác về sau, tiêu phàm biết cứ thế mãi không phải biện pháp, liền nếm thử đem lôi bằng chi lực, dẫn hướng tạo hóa trong nhẫn. Nghĩ đến lấy tạo hóa giới vô cùng lớn lớn dung lược, lôi bằng chi lực mạnh hơn, tạo hóa giới cũng chứa được. Vốn chỉ là nếm thử, có chút lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa bất đắc dĩ, ai ngờ thử một lần phía dưới, lại cực kỳ diệu cờ. Quả nhiên như là tiêu phàm sở liệu, lôi bằng chi lực bị dẫn vào đến tạo hóa trong nhẫn về sau, liền an an ổn ổn đợi tại trong giới chỉ, lại không quấy rối. Tiêu phàm tự nhiên đại hỉ, lập tức gấp rút đem lôi bằng chi lực hướng tạo hóa giới bên trong dẫn đạo. Nhưng mà cũng không lâu lắm, tiêu phàm liền phát hiện, làm như vậy cũng có một cái rất lớn tệ nạn, đó chính là tạo hóa giới dung nạp lôi bằng chi lực về sau, liền đem mặt khác chân nguyên pháp lực cử tuyệt ở ngoài cửa. Tiêu phàm còn muốn dùng tạo hóa giới đến hấp thu chứa đựng đại lượng linh khí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, liền làm không được. Thật giống như một cái mỹ thực ra, hưởng qua đặc biệt mỹ vị về sau, đối cái khác phổ thông thức ăn, lại cũng khó có thể cửa vào. Cái này khiến tiêu chân nhân có chút phiền muộn, cần biết với hắn mà nói, tạo hóa giới hoàn toàn có thể được xưng là ẩn tàng đòn sát thủ. Trong lúc nguy cấp, hắn có thể đem toàn thân chân nguyên pháp lực một lần tính thả ra, giết đối thủ một trở tay không kịp, sau đó còn không cần lo lắng mình chân nguyên khô kiệt, tạo hóa giới sẽ trong thời gian ngắn nhất, đem hắn tiêu hao sạch sẽ chân nguyên bổ đầy. Có tạo hóa giới dạng này đặc thù công hiệu, dương quan ba chồng liền trở thành tiêu phàm áp đáy hòm đại sát khí một trong lấy nguyên anh kỳ tu vi thậm chí có thể trong nháy mắt bộc phát ra ngộ linh kỳ sức chiến đấu tới bây giờ lại không được xem ra trên thế giới này tổng là rất khó làm được vẹn toàn đôi bên sau khi cân nhắc hơn thiệt tiêu phàm hay là quyết định tiếp tục đem lôi bằng chi lực dẫn vào tạo hóa giới chờ sau này chậm rãi triệt để luyện hóa lôi bằng nội đan về sau lại nói nghĩ đến lấy hắn dưới mắt tu vi chỉ cần không gặp được đặc biệt cường đại ngộ linh kỳ tu sĩ dù coi như không địch lại thoát thân hay là không thành vấn đề về phần Nguyên Anh kỳ đồng đạo, Tiêu Phàm mặc dù không cho là mình đã có thể quét ngang hết thảy cùng giai đối thủ, nhưng cũng tuyệt không sợ. Hắn sở dĩ có can đảm đáp ứng, vì Âu Dương Minh Hạo rút ra dị chủng chân nguyên dương khí, dựa vào chính là cái này một chí bảo. Tiêu Phàm trực tiếp đem Âu Dương Minh Hạo thể nội cường đại dị chủng dương khí dẫn vào đến lôi bằng trong nội đan, mượn nhờ cái này dị chủng dương khí cường hoành lực lượng, kích phát lôi bằng nội đan kiệt ngạo bản tính, phóng xuất ra cường đại lôi bằng chi lực sau đó lại đem lôi bằng chi lực dẫn vào đến tạo hóa trong nhẫn, như vậy hoàn thành một cái chuyển đổi luân hồi. Thủ đoạn như vậy, người khác tự nhiên là tuyệt đối nghĩ không ra. Cho nên tiêu phàm minh bạch nói là mưu lợi, hoàng tuyển chân quân mấy người cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Bất quá người này tuổi còn trẻ, liền có thể tu luyện tới dạng này cao thâm cảnh giới, còn hùng tâm bừng bừng muốn trùng kiến vô cực sơn cửa, tự nhiên phải có mấy phân bản sự mới được. Hạng người tầm thường, làm sao có thể xứng đáng nặng như thế mặc cho rất nhanh trong mật thất lại khôi phục bình tĩnh mọi người riêng phần mình đả tọa điều tức tích xúc pháp lực không lâu sau đó vòng thứ hai hấp thu dương khí lại bắt đầu như thế tuần hoàn qua lại trong bất chi bất giác ba năm đã qua đối với tu vi đến bọn hắn như vậy cảnh giới đại năng mà nói ba tuổi chưa qua là một cái búng tay một ngày này yên lặng hạo dương điện bên trong mấy đạo nhân ảnh nổi lên chính là tiêu phàm âu dương minh nguyệt bọn người hạo dương điện bên ngoài bình tĩnh như trước như cũ cũng không có đặc biệt chuẩn bị tăng cường cảnh giới, nhìn không đến bất luận cái gì phòng thủ tuần tra môn nhân đệ tử. Nhắc tới cũng không kỳ quái, Hạo Dương Điện cấm chế là cường đại như thế, mà trong mật thất dưới đất, càng là đang ngồi năm vị ngộ linh kỳ đại năng, đặt tại bất kỳ địa phương nào, đây đều là một cố kinh khủng tới cực điểm lực lượng, cần gì phải lo lắng có người cố xông vào. Trừ phi là thật sống được không kiên nhẫn, phương thánh nhân, Trần Trường Khánh, Hoàng Tuyền chân quân đám người trên mặt đều hơi có vẻ vẻ mệt mỏi. Đối với bọn hắn loại cảnh giới này lão tổ mà nói, muốn để bọn hắn lộ ra mỏi mệt chi ý, thật sự chính là rất không dễ dàng. Đủ thấy 3 năm này quả thực vất vả, nếu không phải tiêu phàm có đại lượng bổ sung linh lực linh đan rượu dược liên tục không ngừng cung ứng, chỉ sợ vô cùng có khả năng chân nguyên tiêu hao. Tương phản, Âu Dương Minh Hảo khí sắc lại so 3 năm trước đây tốt hơn nhiều, cả người đều lộ ra thần thanh khí sảng, thần thái tỏa sáng, cùng 3 năm trước đây cơ hồ là tưởng như hai người cười ha hả ôm quyền chắp tay, hướng phương thánh nhân bọn người từ biệt. Ở đây một đợi chính là ba năm, cũng nên quay lại tông môn của mình đi xem một chút. Tiêu đạo hiếu, từ xưa anh hùng suốt thiếu niên, tuổi còn trẻ liền có tốt như vậy thủ đoạn, ngày khác tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngày sau có rảnh, mời lại đến Long Tuyền Thành làm khách phương thánh nhân mỉm cười đối tiêu phàm nói, nhìn ra được, ngữ ra thành tâm thành ý. Vị này thái thượng tông tông chủ, là dự định toàn lực ủng hộ vô cực môn nặng dựng sơn môn, đông sơn tái khởi tiền bối có lệnh, tự nhiên nghiêm túc tuân theo, tiêu phàm cung cung kính kính nói đáp. Khoảng thời gian này, kim qua môn tiễn môn chủ tính tình trở nên thật không tốt. Thâm trầm như vậy đa trí một vị hậu kỳ đại tu sĩ, trong mắt người khác cao cao tại thượng lão tổ cấp đại nhân vật, nguyên vốn phải là phong độ nhẹ nhàng, rất có thể khống chế mình tỷ khí. Đường đường kim qua môn một phái chi tôn, làm sao có ý tứ luôn cùng trong môn vãn bối đệ tử thậm chí là cùng trong phủ nô bộc hạ nhân đưa khí. Không có mất thân phận, dĩ vãng, Mặc kệ gặp được cỡ nào khiến người không cao hứng sự tình, Tiễn môn chủ đều chỉ thả trong lòng mình, phong độ vẫn là phải giảng cứu. Lần này, lại thật nhịn không được, động một chút lại nổi trận lôi đình, đã không biết có bao nhiêu nô bộc hạ nhân cùng vãn bối đệ tử gặp vận rủi lớn, đâm vào môn chủ trên họng súng, bị thu thập phải một vật xuất thế hai Phật Niết Bàn, dục tử dục tiên. Kỳ thật không chỉ là Tiễn môn chủ như thế, toàn bộ Đô Lương Thành Tông môn chi chủ, cơ hồ từng cái như thế. Thậm chí toàn bộ Đại Triệu Quốc tông môn chi chủ đều là giống nhau, trong đầu mau mau loạn loạn, hoàn toàn không cách nào an bình xuống tới. Thực tế từ đại tề nước bên kia truyền tới tin tức, quá kinh người. Vô cực môn muốn tại Đô Lương thành vô cực sơn thiên tôn lĩnh nặng dựng sơn môn, lại chấn hùng phong. Ngay từ đầu nghe tới tin tức này, đa số người đều khịt mũi coi thường, trong đó liền bao quát tiến môn chủ. Dạng này tin đồn, nghe được nhiều, cơ hồ cách một đoạn thời gian, liền truyền đi có cái mũi có mắt, nói cái gì vô cực môn kỳ tài ngút trời xuất thế, lập tức liền muốn Đông Sơn tái khởi, phàm là tại Đô Lương thành môn phái tu chân, đều muốn ngoan ngoãn nghe phụng hiệu lệnh. Bằng không mà nói, lập tức sẽ gặp phải vô cực môn tàn sát đẫm máu, như là loại này, không phải trường hợp cá biệt. Mà cuối cùng, sự thật luôn luôn chứng minh, đây chính là không có lửa thì sao có khói, chính là lời nói vô căn cứ, chính là nói hưu nói vượt. Một cái xuống dốc ngàn năm tông môn, một cái môn hạ đệ tử đều chết hết tông môn, dựa vào cái gì đến nặng dựng sơn môn, dựa vào cái gì đến Đông Sơn tái khởi. Chính là nói đùa, kỳ tài ngút trời, tới người kỳ tài ngút trời. Vô cực môn như thế siêu cấp đại phái, là một cái gì kỳ tài ngút trời có thể chống đỡ được. Hạo Thiên Tông, Thái Thượng Tông, Thái Cực Môn những danh môn chính phái này. Cái kia một nhà không là cao thủ nhiều như mây, môn hạ đổ chúng mấy triệu. Một người coi như năng lực lại lớn, cũng không có khả năng chống lên dạng này một cái tông môn. Trừ phi là vô cực thiên tôn tái thế có thể quét ngang tất cả giao diện cường đại nhất có thể như nhân, mới có dạng này năng lực. Nhưng mà lần này truyền ngôn, lại không giống bình thường. Chẳng những không có theo thời gian trôi qua mà được chứng minh là lời đồn, ngược lại càng truyền càng thần, càng truyền càng có cái mũi có mắt. Thậm chí ngay cả ngộ linh kỳ đại trưởng lão đều có. Nghe nói chính là trước kia hạo thiên tông đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt, đã thành vô cực môn đương đại trưởng giáo tiêu phàm song tu bạn lữ, cho nên phản ra hạo thiên tông, Tam tâm tình nguyện đi theo tiêu phàm gia nhập vô cực môn, đảm nhiệm vô cực môn thủ tịch đại trưởng lão. Ngay từ đầu nghe tới tin tức này, tiễn môn chủ tự nhiên hoàn toàn không tin, coi là thật nói nhảm. Những này truyền bá lời đồn người, đến cùng còn có hay không một điểm đầu óc. Âu Dương Minh Nguyệt gì cùng dạng người, sẽ hạ mình gả cho cho tiêu phàm. Bất quá cái này cũng không trách bọn hắn, những này truyền bá lời đồn ra hỏa, đều là chút đệ tử cấp thấp. Nơi nào thấy qua đại trưởng lão? Về phần đại trưởng lão cùng Tiêu Phàm chỉ thấy thủ hận, bọn hắn liền càng thêm không có khả năng biết. Muốn nói Âu Dương Minh Nguyệt vừa thấy được Tiêu Phàm, liền đem bị giết, ngược lại là hoàn toàn có khả năng. Vừa nghĩ đến đây, Tiễn Môn chủ đối cái này lời đồn liền cười trừ, lại không lo lắng. Thẳng đến trước đó không lâu, Từ Hạo Dương thành truyền đến cửu trưởng lão tự tay viết thư, Tiễn Môn chủ mới giật nảy cả mình. Nguyên lai, like, đây hết thảy vậy mà đều là thật, Cưu trưởng lão cùng hắn quan hệ mật thiết hai người quan hệ cá nhân thật dày, tại đại sự như vậy bên trên, cựu trưởng lão tuyệt không có khả năng ăn nói lung tung, hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng cái này ảo thuật đến cùng làm sao biến, cựu trưởng lão trong thư cũng là nói không tỉ mỉ, chỉ là nói cho tiến môn chủ, vô cực môn quay về đô lương thành thức sẽ thành sự thật, đồng thời đã thu hoạch được hạo thiên tông Âu Dương tông chủ toàn lực ủng hộ, đã tiến giai thành ngộ linh kỳ tu sĩ đại trưởng lão, cũng xác thực trở thành tiêu phàm song tu bạn lữ, đồng thời xảy ra mặc cho vô cực môn đại trưởng lão. Cựu trưởng lão ở trong thư khuyên bảo tiến môn chủ, phải có chuẩn bị tâm lý, tốt nhất là sớm nghĩ kỹ đối sách. Từ nay về sau, liền muốn thêm ra dạng này một cái mạnh lân cận. Tiến môn chủ lập tức liền phiền muộn đến cực điểm, vốn đến lão đại của mình làm khá tốt, tại kim qua môn xương tôn xương tổ, tại đô lương thành cũng là nhất môn chi chủ, cho tới bây giờ đều là chính mình đạo tính, không cần nhìn sắc mặt của người khác. Đô Lương Thành mặc dù cũng còn có mấy cái thế lực cùng kim qua môn tương đối lớn tông môn, lại là nước giếng không phạm nước sông lẫn nhau lẫn nhau không lệ thuộc nhưng ngày tốt lành lập tức liền muốn đến cùng về sau cái này đô lương thành lão đại liền rốt cuộc không tới phiên bọn hắn mà là vô cực môn tất cả những tông môn khác đều muốn ngửa vô cực môn hơi thở sống qua cái này đều kêu cái gì sự tình những tông môn khác nhân vật đầu não cũng phân biệt từ khác nhau con đường biết được tin tức này trong lúc nhất thời đô lương thành bên trong bầu không khí liền trở nên cực kỳ cổ quái đầu đường cuối ngõ nghị luận ẩm ý các tự suy đoán lấy đô lương thành tương lai quyền lực cơ cấu như thế nào gây dựng lại. Một chút làm việc bất chính, tương đối thiên hướng về tà ma ngoại đạo bên trong môn phái nhỏ, đang ngồi vững tin tức về sau, vậy mà lấy tốc độ cực nhanh, toàn tông di chuyển mà đi, rời đi đô lương thành, xa xa chạy trốn đi. Năm đó vô cực môn hưng thịnh thời điểm, đừng bảo là đô lương thành, liền xem như toàn bộ đại triệu quốc, cũng tuyệt không có tà ma ngoại đạo dung thân chỗ. Mặc dù nói bây giờ nặng dựng sơn môn, trong thời gian ngắn ứng sẽ không phải như năm đó mạnh như vậy thế, nhưng việc này thật đúng là nói không chính xác. Vạn nhất vẫn là như vậy cường thế đâu, một lần trong lòng còn có may mắn, bồi lên chính là cả cái tông môn truyền thừa A. Mặc kệ tiến môn chủ những người này vui không vui lòng, một ngày này rốt cục vẫn là đến. Một ngày này, tiễn môn chủ chính trong phủ phụng phiệu, một người trung niên đệ tử chạy như bay đến, khắp cả mặt mũi đều là mồ hôi, tên đệ tử này cũng có nguyên anh sơ kỳ tu vi, lúc này lại miệng mở rộng liên tục thở dốc, đủ thấy hắn là như thế nào lo lắng. Sư phụ, xa xa nhìn thấy tiễn môn chủ cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt, vội vã chạy tới nguyên anh đệ tử bỗng nhiên dừng lại bước chân, đưa tay lau một cái cái chán lâm ly đại hán, lắp bắp gọi một tiếng, chù trừ, không dám tới. Nói, tiễn môn chủ gặp một lần cái này vô cùng lo lắng dáng vẻ liền tức giật, tốt xấu cũng đã ngưng kết nguyên anh thành công. Xem như tu sĩ cấp cao, lại vẫn là như vậy không giữ được bình tĩnh, một điểm định lực đều không có vâng sư phụ cái này đây là đại trưởng lão gửi tới lệnh bài trung niên đệ tử lắp bắp nói hai tay đem một mặt lệnh bài màu trắng đẩy tới cái gì đại trưởng lão tiễn môn chủ càng là giận tím mặt cái kia cái tông môn đại trưởng lão dám hướng mình phát cái gì lệnh bài âu dương âu dương đại trưởng lão âu dương minh nguyệt trung niên đệ tử lại lại lắp bắp nói ngay cả đầu lưỡi đều cơ hồ muốn thắt nút như vậy kìm lòng không đặng thấp giọng tựa hồ sợ bị người khác nghe tới cái gì, lúc này, ngay cả tiến môn chủ cũng hù dọa trụ, nhảy dựng lên, không nói hai lời, liền đoạt lấy lệnh bài. Âu Dương đại trưởng lão nói thế nào, có gì phân phó, đại trưởng lão phân phó, để sư phụ lập tức đuổi tới thiên tôn lính, vô cực điện trước, đại trưởng lão ở nơi đó chờ chư vị tông chủ trưởng giáo. Trung niên đệ tử cuối cùng là sắp xếp như ý mạch suy nghĩ, nói ra một câu nguyên lành. Chư vị tông chủ trưởng giáo, đúng thế, theo đệ tử biết, trong thành cơ hồ tất cả đại tông môn tông chủ trưởng giáo đều thu được đại trưởng lão lệnh bài. Biết, người lui ra đi tiến môn chủ sắc mặt âm tình bất định, khoát tay áo. Nói, cuối cùng là đem mình phận uất cưỡng ép ép xuống. Sơn môn còn không có dựng lên, đại triều quốc chi chủ giá đỡ, liền đã bày mười phần. Ngẫm lại Âu Dương Minh Nguyệt quá khứ tác phong, cũng liền không kỳ quái. Nàng nhất quán đều là như thế này cường thế bá đạo, môn xuất pháp vì cực ít cho người khác mở miệng cãi lại cơ hội. Tu chân giới áp dụng, vốn là luật rừng, mạnh được yếu thua, nắm đấm lớn người có nhiều quyền phát biểu hơn. Tiễn môn chủ hai tay chắp sau lưng trong đại sảnh đi mấy cái vừa đi vừa về, rốt cuộc dẫm chân bình bịch, hư một tiếng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vô luận hắn đối Âu Dương Minh Nguyệt bá đạo trong lòng là bất mãn bực nào thậm chí là chán ghét căm hận, cũng tuyệt đối không dám chống lại Âu Dương Minh Nguyệt chỉ lệnh. Thực có can đảm như vậy, hậu quả thực tế quá nghiêm trọng. Vô cực sơn, thiên tôn lính, vô cực điện trước. Một cô gái áo đỏ thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, tóc trắng bay múa, diễm mỹ phi phàm, hai đầu lông mày lại lạnh như băng, không có chút nào ấm áp. Chính là danh chấn thiên hạ hạo thiên tông đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt. a à, đúng, hiện tại Âu Dương Minh Nguyệt thân phận, chỉ sợ đã không phải là hạo thiên tông đại trưởng lão, mà là vô cực môn đại trưởng lão. Hơn 10 tên nam nữ trẻ tuổi đệ tử, Cung cung kính kính đứng hầu tại hai bên, bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, cẩn thận có thừa. Tiễn Môn chủ đuổi tới thời điểm, to lớn mà hoang vu trước điện trên quảng trường, sớm đã tụ tập không ít người, đều đều là tiễn môn chủ quen thuộc, Đô Lương Thành đại đại tiểu môn phái nhỏ một phái chi tôn. Trong đó mấy vị đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Chỉ bất quá giờ phút này, cũng đều quy củ khoanh tay đứng thẳng, không rên một tiếng, thậm chí ngay cả không dám thở mạnh một cái. Bởi vì đứng tại vô cực biển trước trên bậc thang Âu Dương Minh Nguyệt, trên thân lộ ra uy áp thực tế quá nặng nề, ngộ linh kỳ tu sĩ khí thức cường đại, không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, dù coi như là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng giống vậy cảm thấy áp lực cực lớn đập vào mặt. Tiễn môn chủ trong lòng đông một tiếng, chìm đến đáy cốc. Mặc dù biết rõ không có khả năng, trước kia tổng còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng Âu Dương Minh Nguyệt tiến giai ngộ linh kỳ truyền ngôn là giả, như vậy cứ việc nàng hay là danh xưng Nam Châu Đại Lục Đại tu sĩ thứ nhất, cuối cùng tất cả mọi người tại cùng một cảnh giới, cũng khỏi phải quá mức e ngại. Về phần Tiêu Phàm, Tiễn Môn chủ trong lòng ép căn bản không hề người này. Mà bây giờ, tự mình cảm nhận được Âu Dương Minh Nguyệt trên thân lộ ra uy áp, Tiễn Môn chủ liền biết, cái này một tia hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn phá diệt. Lúc này đè xuống độn quang, bước nhanh đi tới khoảng cách Âu Dương Minh Nguyệt hơn 10 trượng bên ngoài, đứng vững thân thể, hai tay ôm quyền, xá giải tới đất cung cung kính kính nói. Bái kiến đại trưởng lão, kim qua môn vốn là cùng hạo thiên tông quan hệ mật thiết, cho tới nay, đều có hạo thiên tông vì hắn chỗ dựa, tiễn môn chủ cùng Âu Dương Minh Nguyệt rất quen, lại là không cần thiết giới thiệu mình. Ừm, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt phượng ánh mắt như là tia chớp, quét tới. Tiễn môn chủ chỉ cảm thấy trong lòng rung mạnh, cũng giống như những người khác, hai tay rũ xuống, có chút cúi thấp đầu, thần thái kính cẩn vô so audio điện tử võ tấn bền. Hôm nay mời chư vị tới, cần làm chuyện gì, chắc hẳn tất cả mọi người đã biết hiển nhiên vô cực điện trước tụ tập tu sĩ cấp cao càng ngày càng nhiều, Âu Dương Minh Nguyệt cái này mới chậm rãi nói, ngữ điệu bình thản, lại lộ ra vô tận uy áp chi khí. Mười mấy tên một phái chi tôn đều đều bình thức tính khí, rửa tai lắng nghe, sợ lọt mất dù là một chữ. Vô cực sơn thiên tôn lĩnh, từ xưa đến nay chính là vô cực môn sơn môn sở tại địa, những năm này giống như đều bị chư vị các đệ tử chiếm đi. Cái này không hợp quy củ, chư vị sau khi trở về, ước thúc môn hạ đệ tử, lập tức lui ra ngoài. Phàm là lúc trước thuộc về vô cực môn địa phương, cũng phải làm cho ra, nhưng nghe rõ chưa vậy. Âu Dương Minh Nguyệt một đôi mắt phượng, chầm chậm tại trên mặt mọi người đảo qua, lạnh nhạt nói. Trên thực tế, khi lấy được vô cực môn muốn nặng dựng sơn môn tin tức về sau, không ít chiếm cứ vô cực sơn thiên tôn lĩnh địa bàn tông môn, đã tại di chuyển, một chút tương đối sĩ diện, tỷ như kim qua môn, vẫn chỉ là vụng trộm hành động, không hiển sơn không lộ thủy, sợ trêu đến người khác chê cười. Mà một chút lá gan tiểu nhân tông môn, thì là gióng trống khua chiêng rời đi, tựa hồ sợ người khác không biết. Cực kỳ trọng yếu chính là muốn để vô cực môn biết được bọn hắn kính cẩn thái độ, về phần cái khác không liên quan tông môn, để ý đến hắn làm gì. Bọn hắn cười không chê cười, có rất quan hệ, ây, tất cả tông môn chi chủ đều cung cung kính kính đáp, thanh âm to, 10 điểm chỉnh tề. Lúc này, nếu ai dám có nửa câu dị nghị, kia là thuần túy từ tìm phiền toái. Vô cực môn nặng dựng sơn môn trước đó, đô lương thành trật tự, còn muốn dựa vào chư vị tiến hành giữ gìn. Nếu là trong đoạn thời gian này xảy ra điều gì đường rẽ, tại ai trên địa đầu ra đường rẽ, vị nào nên cho ta một cái công đạo. Nặng dựng sơn môn về sau, muốn thế nào giữ gìn đô lương thành thậm chí đại triệu quốc phồn vinh hưng thịnh, tự nhiên cũng là muốn cùng chư vị thương nghị Âu Dương Minh Nguyệt tiếp tục nói dùng từ cũng không bằng gì cường ngạnh, nhưng ý tứ trong lời nói lại rõ ràng từ giờ khắc này bắt đầu, các người tất cả mọi người hẳn là rõ ràng, ai mới là đô lương thành thậm chí đại triệu quốc lão đại. Ây, mọi người lần nữa cùng kêu lên trả lời, chư vị cũng không cần phải lo lắng, tiêu trưởng giáo trạch tâm nhân hậu, bác ái kiêm chúng. Vô cực môn nặng dựng sơn môn, đối chư vị, đối đô lương thành, đối đại triệu quốc, đều chỉ có chỗ tốt. Nghe đến đó, tiễn môn chủ nhẹ nhàng chấn động, không chịu được ngẩng đầu lên, cực nhanh liếc Âu Dương Minh Nguyệt một chút. Dù nhưng đã từ Cửu trưởng lão Phong thư bên trong biết được, Âu Dương Minh Nguyệt thành tiêu phàm song tu bạn lữ, nguyên lai tưởng rằng nhất định là Âu Dương Minh Nguyệt làm chủ đạo, tiêu phàm kèm ở ký đuôi, đối người yêu nói gì nghe nấy. Nhưng mà nghe Âu Dương Minh Nguyệt một hơi này, vô cực môn vậy mà là lấy tiêu trưởng giáo làm chủ. Tiêu phàm cũng không phải là khôi lỗi, Cửu trưởng lão nhưng không có tại Phong thư bên trong nói cho hắn, bọn hắn Hạo Thiên Tông mấy vị hậu kỳ đại tu sĩ đều thua ở tiêu phàm thủ hạ. Dạng này chuyện mất mặt, không nói cũng được, chư vị cái này liền trở về đi, cuối cùng thông báo mọi người một tiếng, từ giờ trở đi. Thiên tôn lĩnh triệt để phong bế, bất kỳ người nào không có đạt được tiêu trưởng giáo cho phép, đều không được đến gần thiên tôn lĩnh phạm vi ngàn dặm bên trong, nếu không liền nguy hiểm đến tính mạng. Nhớ lấy, đơn giản nói rõ ràng mấy món sự tình về sau, Âu Dương Minh Nguyệt liền trực tiếp hạ lệnh trục khách, gọn gàng, tuyệt không dây dưa dài dòng mọi người thở vào một hơi, nhao nhao hướng Âu Dương Minh Nguyệt không người làm lễ, lập tức dựng lên độn quang, phi tốc đi. Tại vị này trước mặt đại trưởng lão, thực tế mỗi người đều rất khẩn trương. Không lâu sau đó, mọi người liền nghe tới ẩm ẩm tiếng vang, không ngừng từ thiên tôn lĩnh bên trên chuyển đến, chấn động phải đất rung núi chuyển, toàn bộ đô lương thành đều đang không ngừng run run, không khỏi từng cái quá sợ hãi, nhao nhao lái độn quang, thăng lên không chung, hướng thiên tôn lĩnh phương hướng nhìn ra xa, muốn xem xét cho rõ ràng lại chỉ thấy cao cao thiên tôn lĩnh đã sớm bị sương mù làm che đậy, dù coi như tu luyện có thiên nhãn thần thông người, cũng rất khó nhìn thấu sương mù chỗ sâu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chỉ có tiến môn chủ mấy vị này tu vi cao nhất hậu kỳ đại tu sĩ, mới có thể mơ hồ cảm nhận được thiên tôn lĩnh phương hướng truyền đến từng đợt tựa là hủy diệt lực lượng. Khó trách Âu Dương Minh Nguyệt muốn cảnh cáo mọi người, thiên tôn lĩnh phạm vi ngàn dặm bên trong đã trở thành vòng cấm. Nguyên lai tưởng rằng đây là đại trưởng lão muốn mượn cho nên lập uy biểu thị công khai vô cực môn đối thiên tôn lĩnh cực kỳ xung quanh địa khu tuyệt đối chủ quyền, hiện tại xem ra, mọi người hay là đem Âu Dương Minh Nguyệt nghĩ đến quá nông cạn chút. Đường đường một tên ngộ linh kỳ tu sĩ, căn bản là không cần đến lấy thủ đoạn như vậy đến lập uy. Tiễn huynh, một vị thân mặc áo bào vàng nam tử trung niên, từ nơi không xa bay tới, cùng tiễn môn chủ song song đứng ở không trung Vị trung niên nam tử này, thình lình cũng có được nguyên anh hậu kỳ khủng bố tu vi, bất quá giờ phút này lại song mi nhíu chặt gắt gao tiếp cận Thiên Tôn lĩnh phương hướng, sâu coi là lo. Tiêu trưởng giáo cùng Âu Dương đại trưởng lão, đến cùng đang làm cái gì? Thất sát trận, Tiễn Môn chủ chậm rãi nói, nha, áo bào màu vàng nam tử trung niên bừng tỉnh đại ngộ. Có quan hệ Thiên Tôn lĩnh thất sát trận, bọn hắn mấy vị này hậu kỳ đại tu sĩ đều là tận mắt chứng kiến qua, đương nhiên chỉ là xa xa nhìn mấy lần, tuyệt không dám tới gần. Nghe nói thất sát đại trận uy lực mạnh, dù coi như là ngộ linh kỳ tu sĩ bị cuốn vào đều muốn lột một tầng ra nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ bị đại trận cuốn vào kia là tuyệt đối hữu tử vô sinh lúc trước thế nhưng là mấy vị ngộ linh kỳ tu sĩ một cùng ra tay bố trí cái này tuyệt sát trận vì chính là trấn áp thiên tôn lĩnh vương giả chi khí bây giờ vô cực môn muốn nặng dựng sơn môn thất sát trận đương nhiên phải trước phá mất nói như vậy hạo thiên tông bên kia là muốn cùng vô cực môn kết minh rồi chốc lát áo bào màu vàng nam tử trung niên lại thấp giọng nói mọi người đều biết lúc trước kiến tạo tòa này thất sát trận, Hạo Thiên Tông là chủ lực, bây giờ chẳng những Âu Dương Minh Nguyệt thoát ly Hạo Thiên Tông gia nhập vô cực môn, hơn nữa còn triệt để phá mất thất sát trận, không có Hạo Thiên Tông tông chủ cho phép, chỉ sợ dù coi như là Âu Dương Minh Nguyệt cũng không có như thế lớn quyền lực. Tiễn môn chủ liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng có chút kéo một cái, từ chối cho ý kiến. Cựu trưởng lão tại phong thư bên trong nói được rõ ràng, vô cực môn trung hưng đại điển, Hạo Thiên Tông tông chủ Âu Dương Minh Hạo đem tự mình đến đây gây nên chúc trừ cái đó ra thái thượng tông tông chủ phương thánh nhân thái cực môn trưởng giáo trần trường khánh thậm chí tây phương hoàng tuyền thần điện chi chủ hoàng tuyền chân quân đều sẽ đích thân trước tới tham gia đại điển mấy vị này đều là trong truyền thuyết ngộ linh kỳ lão tổ đây cũng là vì sao tiến môn chủ sẽ tại âu dương minh nguyệt trước mặt cung cung kính kính không dám có nửa chữ không nguyên nhân tại nam châu đại lục chỉ cần có cái này cái tông môn ủng hộ bất kỳ cái gì tông môn đều đủ để uy chấn một phương lại càng không cần phải nói còn có Âu Dương Minh Nguyệt dạng này một vị ngộ linh kỳ đại năng tự mình tỏa chấn. Thực lực như thế, tuyệt đối không phải kim qua môn loại này quy mô tông môn có thể kháng cự. Bất quá Tiễn môn chủ trên mặt thần sắc lại giống như là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nói thất sát trận xây ở Thiên Tôn lĩnh bên trên, vì cũng là trấn áp vô cực sơn vương giả chi khí, nhưng dạng này một cái tuyệt sát đại trận liền xây ở mình giường nằm bên cạnh, Tiễn môn chủ trong lòng luôn luôn lo sợ bất an. Vạn nhất ngày ấy thất sát đại trận lực lượng bỗng nhiên mất khống chế, trước hết nhất xui xẻo, há không phải liền là bọn hắn kim qua môn hơn 10 vạn chi chúng. Bây giờ triệt để phá mất tòa tuyệt sát đại trận này, cũng coi là bỏ đi tâm phúc của hắn chi hoạn. Ầm ầm vang vọng thanh âm, trọn vẹn vang ba ngày ba đêm, mới rốt cuộc dần dần ngừng. Vây xem người xem náo nhiệt đã sớm tán, chỉ có tiến môn chủ, áo bảo màu vàng nam tử cùng vì số không nhiều mấy vị tu sĩ cấp cao, còn giải rác tự nhiên phân tán tại thiên tôn lĩnh bốn phía hơn nghìn dặm bên ngoài không trung, từ đầu đến cuối, tiếp cận thiên tôn lĩnh phương hướng. Không có nửa điểm muốn ly khai chi ý, ngay tại ẩm ẩm tiếng vang hoàn toàn ngừng nháy mắt, một tiếng hùng vĩ tiếng long ngâm, bỗng nhiên vang lên, tựa như hồng chung đại lữ. Từng vòng từng vòng dập dần lái đi, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đô lương thành. Ngay sau đó, một mực bao phủ tại thiên tôn lĩnh đỉnh núi phía trên minh mông sương mù, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, từng đạo kim sắc quang mang xuyên thấu qua sương mù, hướng bốn phương tám hướng vào tới kim quang dần dần tại thiên tôn lĩnh đỉnh núi hội tụ thành một đầu cự long hư ảnh. Dài đến vạn trượng, phải cần bay múa, thần thái nghiễm nhiên. Một cỗ lực lượng tràn trề, hướng bốn phía càn quét mà đi. Cỗ lực lượng này cực kỳ to lớn, nhưng mà lại 10 điểm công chính bình thản, không xen lẫn nửa phân bá đạo ngang ngược chi ý. Vương giả chi khí, áo bào màu vàng nam tử trung niên hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt vừa khiếp sợ lại là ao ước. Người xưa kể lại, thiên tôn lĩnh có vương giả chi khí hội tụ, cho nên tạo nên vô cực môn mấy chục ngàn năm vương giả chi nghiệp, mấy chục ngàn năm ngật đứng không ngã, lãnh thủ quần luân. Đối với một cái tông môn đến nói, đây là thật sự truyền kỳ. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhưng vẫn không có cơ hội kiến thức đến người vương giả này chi khí diện mục chân thật. Hôm nay gặp mặt, quả thật không giả. Vạn trưởng cự long hư ảnh tại thiên tôn lính bên trên xê dịch bay vọt, vây quanh toàn bộ vô cực sơn xoay quanh chín vòng, lúc này mới huyết dài một tiếng, bay thẳng cửu tiêu phía trên, dần dần ẩn vào thương khung chi đỉnh thiên tôn lính bên trên quang mang lấp lánh, chiếu sáng dạng dỡ. Phen này kinh thiên động địa tình hình, tự nhiên đã sớm kinh động đô lương thành đại đa số tu sĩ, mắt thấy cự long đằng bay, vương khí nhiễm nhiên, một chút đệ tử cấp thấp không chịu được bái phục trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm thì thào cầu nguyện, đầu dạp xuống đất, quỳ bái. Dù coi như những cái kia tu sĩ cấp cao, cũng từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm, rung động trong lòng, không thể gọi tên. Xem ra vô cực môn trung hưng con đường, là ai cũng đỡ không nổi thật lâu, tiễn môn chủ thở dài một tiếng, nói, ngữ khí có chút cô đơn. Áo bào màu vàng nam tử trung niên nhìn hắn một chút, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Tiễn huynh, bây giờ đại binh tiếp cận, vô cực môn trung hưng, đối với chúng ta đô lương thành, cũng chưa chắc chính là chuyện xấu đâu. Bằng không mà nói, chiến hỏa một khi đốt tiến vào chúng ta triệu quốc. Nước triệu cảnh nội, người ta mấy cái quy mô lớn hơn một chút tông môn, thế nhưng là đứng mũi chịu xào tiễn môn chủ nghe xong, quả nhiên là đạo lý này, không khỏi cũng vừa cười vừa nói. Hoàng Huynh nói đúng, trời sập xuống, có người cao đỉnh lấy đúng vậy hai người lướt nhau, đều cười lên. Đại công cáo thành, cùng lúc đó, thiên tôn lĩnh trên không, Âu Dương Minh Nguyệt thở vào một hơi, liếc bên người tiêu phàm một chút, bỗng nhiên hơi sững sờ. Tiêu phàm sau nghi dơ lên, lộ ra trưng cầu chi ý. Chí tôn tướng mệnh, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nói, hai mắt bên trong thần thái sáng láng. Nàng là thuật tính đại sư, trước kia nhìn thấy tiêu phàm thời điểm mặc dù tiêu phàm tướng mạo cao quý không tả nổi nhưng cũng kiếp nạn trùng điệp từng bước duy gian tỏ rõ lấy hắn cần trải qua vô số gặp trắc trở mà lại trí tôn tướng mạo ẩn mà không hiện dù coi như là âu dương minh nguyệt dạng này thuật tính đại sư cũng như ngắm hoa trong màn xương luôn cảm thấy cách một tầng bây giờ tiêu phàm trên mặt biểu hiện trùng điệp kiếp nạn số lượng lại đã giữa bất chi bất giác tán đi toàn thân vương khí lượn lờ trí tôn tướng mạo sôi nổi mà ra lại vô nửa phân che lấp năm đó tiêu phàm là có thiên tử mệnh vô trí tôn tướng tựa như lặn long tại uyên về sau càng là lấy thiên tử mệnh ứng kiếp tự tổn căn cơ cho nên kiếp nạn trùng điệp nhưng mà thiên đạo theo điểm mỗi khi trải qua một phen kiếp nạn công đức liền nhiều hơn một phân cho tới bây giờ trăm năm trôi qua rốt cuộc công đức viên mãn kiếp nạn tiêu trừ chẳng những thiên tử mệnh khôi phục như lúc ban đầu thậm chí ngay cả ẩn mà không hiện trí tôn tướng mạo đều bày biện ra tới vương giả chi tri tướng triển lộ không bỏ sót Tiêu Phàm cười cười, nói, chúng ta vào xem ửm Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, lái độn quang, cùng Tiêu Phàm sóng vai tiến vào vô cực điện. Năm đó có người nâng lên vô cực môn tổng đàn, mọi người sẽ thói quen nói thành thiên tôn lĩnh, nhưng trên thực tế, toàn bộ vô cực sơn mới là vô cực môn tổng đàn, thiên tôn lĩnh chỉ là vô cực điện sở tại địa. Giống vô cực môn dạng này siêu cấp đại tông môn, tổng đàn sở tại địa quy mô to lớn, chiếm diện tích sự rộng lớn, quả thực không cùng luân so. Đô Lương Thành không sai biệt lắm một địa bàn, đều thuộc về vô cực môn tất cả. Các loại công trình kiến trúc, tô điểm tại dãy núi trong rừng rậm. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tổng đàn, vô cực môn mấy triệu đệ tử, không có khả năng tất cả đều tụ tập tại một tòa thành thị, toàn bộ đại triệu quốc chủ yếu thành lớn, đều có vô cực môn phân đà. Bất quá lấy vô cực môn hiện tại quy mô đến xem, vẻn vẹn một cái thiên tôn lĩnh là đủ dung nạp các đệ tử mà có dư. Liên quan tới dưới mắt, vô cực môn tạo thành nhân viên, kỳ thật khá phức tạp, chân chính thuộc về vô cực đích truyền đệ tử, không nhiều. Chủ yếu chính là lăng thiên hoa bọn hắn một đám, trải qua nhiều năm phát triển, đã từ lúc trước hơn 10 người gia tăng đến hơn nghìn người nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phân đều là chúc cơ kỳ thậm chí luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp. Lăng thiên hoa chính bọn hắn đều bận biểu tu luyện, không có bao nhiêu thời gian đến dạy bảo đệ tử, phát triển tông môn. Mặt khác đây là văn thiên từ trên địa cầu mang tới mười mấy tên đồ tử đồ tôn. Diệt sát thiên bằng tôn giả, đạt được còn lại nửa viên lôi bằng nội đan về sau, Tiêu phàm liền đem nhị sư huynh một môn. Toàn bộ mang đến Nam Châu Đại Lục, nơi này dù sao càng thêm thích hợp tu luyện, các loại tài nguyên tu luyện dư giả được nhiều. Bất quá lần này xuyên qua kia không gian thông đạo thời điểm, kia như có như không thời gian pháp tắc, vẫn chưa xuất hiện lần nữa. Các hạng giao diện pháp tắc bên trong, lấy thời gian pháp tắc thần bí nhất, cho tới nay. Tiêu phàm đều chỉ có biết ra mau, cái này thời gian pháp tắc suốt quỷ nhập thần, ai cũng giải thích không rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có lẽ lần sau lại đụng tới thời điểm, có thể đem Tiêu Phàm đưa đến mấy chục ngàn năm trước đó hoặc là mấy chục ngàn năm về sau. Mắt Tiền Văn Trời bọn hắn đều ở tạm tại Kim Châu Thành. Trên thực tế, Kim Châu Thành đã trở thành tiêu phàm căn cứ địa chi một. Đương nhiên, muốn trùng kiến vô cực môn, chỉ dựa vào lấy như thế ngàn dư tên đệ tử cấp thấp là còn thiếu rất nhiều. Nếu như chỉ ở Kim Châu Thành làm cái tiểu điển lễ, mời Hoắc Sơn Quốc đồng đạo tham gia, mọi người náo nhiệt một chút cũng liền thôi đã muốn trở lại tổ địa, đồng thời ngay cả Âu Dương Minh Hạo, Phương Thánh Nhân, Trần Trường Khánh. Hoàng tuyền chân quân dạng này ngộ linh kỳ đại cao thủ đều muốn đến đây xem lễ, như thế một chút nhân thủ quả thực chính là muốn làm trò cười. Đến lúc đó, chỉ sợ vô cực môn đệ tử còn không bằng xem lễ nhiều người. Hồng trời đã làm ra quyết định, Bách Hùng bang toàn thể gia nhập vô cực môn, phụng tiêu phàm làm chủ. Hồng thiên là rất rộng rãi tính cách, thấy rõ ràng. Tiêu phàm ngày sau tiền đồ vô lượng tại cái này giao diện đại chiến khởi động lại thời điểm, phong hỏa liên thiên thời khắc, muốn giữ được bách hùng bang mấy chục ngàn đệ tử đồ chúng bình an, nhất định phải tìm tìm một cái mạnh hữu lực chỗ dựa. Không thể nghi ngờ, tiêu phàm cùng vô cực môn là lựa chọn tốt nhất. Nếu như hắn đột phá bình cảnh vô vọng, không bao lâu, liền sẽ đạt tới nguyên anh trung kỳ tu sĩ trên lý luận thọ nguyên hạn mức cao nhất, bất cứ lúc nào cũng sẽ tỏa hóa. Tự thân an nguy ngược lại là không quan trọng, cái này mấy chục ngàn đệ tử đồ chúng đi theo hắn nhiều năm, cũng nên vì bọn họ tìm con đường sống mới được. Bất quá tiêu phàm lại nói cho hắn, hắn đột phá bình cảnh sự tình, cũng chưa chắc liền hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu như có thể tìm một cái linh lực đặc biệt rồi rào chỗ, lại phụ chi lấy tiêu phàm tự mình điều phối linh đan diệu dược, nói không chừng còn có cơ hội nâng cao một bước. Hồng thiên tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, nếu như là người khác nói như vậy, cũng liền thôi, hồng thiên quyền coi hắn là an ủi mình, nhưng tiêu phàm nói như thế, hồng thiên lại sâu tin không nghi ngờ. Bởi vì Tiêu Phàm mình liền là ví dụ sống sờ sờ. Số trong 10 năm, Hồng Thiên có thể nói là nhìn xem hắn từ Kim Đan hậu kỳ tu sĩ biến thành Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Dạng này tiến giai tốc độ, quả nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chí ít Hồng Thiên là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Tiêu Phàm nói còn có hy vọng, đó chính là thật sự có hy vọng. Tiêu Phàm cho hắn cái hứa hẹn này, lại cũng không là muốn đem hắn đưa đến Thánh Linh Nguyên Địa đi chỗ kia, tiêu trưởng giáo đưa người trong quá khứ đã đủ nhiều, người ta chính chủ mới có hai người ở bên trong tu luyện. Tiêu chân nhân lại cho người đi vào, không khỏi quá không tử tế, thật xin lỗi bằng hiếu. Cũng không phải muốn đưa hướng không linh đảo phong nhãn chi địa. Mặc dù chỗ kia chỗ, tiêu phàm là muốn chế tạo thành vô cực môn hậu hoa viên, nhất thời bán hội, lại đằng không ra thời gian tinh lực để hoàn thành không gian pháp trận bố trí. Muốn tại địa phương như vậy kiến tạo không gian pháp trận, thành lập hết sức an toàn ra vào thông đạo, tuyệt không phải tiểu công trình. Chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau hãy nói, trừ phi tiêu phàm tự mình hộ tống, cái kia cũng nhiều nhất một lần đưa đi vào ba bốn người, lại nhiều liền không thể 100% bảo đảm an toàn. Tiêu phàm hứa hẹn cho Hồng Thiên tu luyện thánh địa, ngay tại Thiên Tôn Lĩnh. Làm ngày xưa Nam Châu Đại Lục thứ nhất tông môn tổng đàn sở tại địa, Thiên Tôn Lĩnh thiên địa linh khí, không thể nghi ngờ là Đô Lương Thành, là Đại Triệu Quốc thậm chí là toàn bộ Nam Châu Đại Lục Đông Bắc Bộ nồng nặc nhất. Bằng không mà nói, vô cực thiên tôn năm đó tuyệt sẽ không tuyển ở chỗ này thành lập vô cực sơn cửa. Trên thực tế, cùng Nam Châu đại lục tất cả thành phố lớn đồng dạng, đô lương thành dưới mặt đất, chính là một đầu linh mạch to lớn, thậm chí có thể là hai đầu trở lên linh mạch đan vào một chỗ. Đây là kiến tạo cửa thành điều kiện tiên quyết, không có khổng lồ như vậy linh mạch, siêu cấp thành lớn căn bản liền không khả năng kiến tạo, coi như dựng lên, cũng khẳng định chi không chịu đựng nổi. Sinh hoạt trong đó đến trăm vạn mà tính tu sĩ, mỗi ngày không biết muốn tiêu hao bao nhiêu linh khí. Tiêu phàm có thể khẳng định, vô cực sơn thiên tôn lĩnh, hẳn là cả tòa linh mạch linh nhãn sở tại địa, vì như thế, mới đủ đủ một nhóm lớn tu sĩ cấp cao ngày thường tu luyện sử dụng. Vô luận hạo dương thành, thái thượng tông tổng đàn sở tại địa phiếu miểu phong, đều là như vậy. Dưới mắt tiêu phàm bên người tụ tập tu sĩ cấp cao, số lượng còn không nhiều lắm, như thế một chỗ to lớn địa mạch linh nhãn, hẳn là đủ dùng. Bách hùng bang toàn thể gia nhập vô cực môn, nhưng ở Kim Châu thành cơ nghiệp, khẳng định không thể vứt bỏ. Càng là giao diện đại chiến kịch chiến say xưa, Kim Châu Thành dược liệu giao dịch thì càng nóng nảy, sinh ý chi thịnh vượng, tột đỉnh là điển hình phát chiến tranh tài. Tự nhiên không người khiển trách, tại thời điểm như vậy, còn có thể có một cái tương đối vững chắc linh dược cung ứng căn cứ, không biết có thể cứu bao nhiêu người tính mệnh, thực tế là công đức vô lượng. Cho nên Bách Hùng bang đa số đệ tử, vẫn là phải lưu tại Kim Châu Thành tu luyện, tiêu chân nhân thỉnh thoảng cho chỉ điểm chính là, lại từ bên trong rút mất có thiên phú nhất đệ tử Chú tại thiên tôn lĩnh tu luyện về phần bách hùng bang đệ tử xuất thân lai lịch ngũ hoa bát môn rất nhiều người tu luyện đều không phải cùng một loại công pháp ngược lại cũng không để tiêu chân nhân khó khăn vô cực môn môn quy giáo nghĩa vốn là thu gom tất cả ý chí cực kỳ uyên bác chỉ có cá độ chúng ra sở trường mới có thể không ngừng tiến bộ dậm chân tại chỗ tuyệt đối không phải phát triển chi đạo huống hồ bất kỳ cái gì một cái siêu cấp tông môn đều không thể tránh né sẽ đem môn hạ đệ tử chia làm nội môn ngoại môn nội môn đệ tử mới là tinh nhuệ dòng chính chính tông ngoại môn đệ tử gánh chịu tạp vụ liền phải hơn rất nhiều đây cũng là tông môn khỏe mạnh phát triển nhất định phải có thiết lập mọi người thiên phú khác biệt năng khiếu khác biệt tuyệt không có khả năng thật làm được đối xử như nhau trừ bách hùng bang bên ngoài thiên diệu cung toàn thể cũng gia nhập vô cực môn đối thiên diệu tiên tử quyết định này tiêu phàm do dự qua không có một lời đáp ứng trên 10.000 năm đến, vô cực môn cùng thiên diệu cung quan hệ cực đặc thù, lịch đại vô cực môn tiên tổ cùng thiên diệu cung tiên tổ, phần lớn là song tu bạn nữ, cho nên tại rất nhiều trong mắt người, vô cực môn cùng thiên diệu cung kỳ thực chính là một thể. Thiên diệu cung là vô cực môn hậu viện, hoặc là nữ đệ tử huấn luyện chỗ. Đã nhiều năm qua, vô cực môn cùng thiên diệu cung đều không có chân chính hợp hai là một, tiêu phàm cảm thấy cái này tiền lệ cũng không thể từ mình mà ra. Tổ sư nhóm quyết định như vậy, khẳng định là có đạo lý bất quá thiên diệu tiên tử rất kiên trì nàng nói cũng có đạo lý trước khác nay khác năm đó vô cực môn như mặt trời ban trưa uy chấn tứ hải căn bản là không người dám tại hưng khởi đối kháng chi tâm thiên diệu cung cô treo bên ngoài cũng không chỗ xấu phản cũng có thể rất tốt phát triển dù sao vô cực truyền thừa cùng thiên diệu truyền thừa còn là có cực kỳ rõ ràng khác biệt vô cực truyền thừa đường hoàng chính đại thiên diệu truyền thừa kiếm tẩu thiên phong cả hai rất khó hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau nhưng mà dưới mắt lại chính là vô cực môn trung Hưng bắt đầu, cần gấp nhất quan khẩu. Lúc này, nhất định phải tụ tập hết thảy có thể tụ tập lực lượng, trước cầu tại đại triệu quốc đứng vững gót chân lại nói. Giao diện đại chiến hừng hực khí thế, vô cực môn vào lúc này giống chống khua chiêng nặng dựng sơn môn, mưu cầu đông sơn tái khởi, tất nhiên sẽ có người thừa cơ đưa ra, muốn vô cực môn đảm đương chống cự thất giả giới ma quân trách nhiệm. Đối với yêu cầu như vậy, tiêu phàm cơ hồ là không cách nào cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, liền làm trái vô cực môn lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình môn quy giáo nghĩa. Cho nên, lực lượng có thể cường đại một phân chính là một phân. Mặc dù nói, Tiêu Phàm cũng đã có thể xuyên thấu qua thiên diệu tiên tử hướng thiên diệu cung đệ tử hạ đạt chỉ lệnh, nhưng bởi như vậy, dù sao liền có chút danh bất chính, môn bất thuận. Mấu chốt nhất chính là, Tiêu Phàm trong lòng sẽ có u cục. Không phải vô cực môn đệ tử bản môn, dựa vào cái gì để người ta đi đảm đương trách nhiệm? Cùng vô cực môn lần nữa thịnh vượng phát đạt, thiên diệu cung lại phân đi ra không muộn. Dưới mắt, Khanh Vân Châu thiên diệu cung tổng đàn, có thể tạm thời sung làm vô cực môn Khanh Vân Châu phân đà. Những năm này, Ngô Hà cùng một tên khác thiên diệu cung Nguyên Anh tỉ muội tại Kim Châu Thành cũng mở rộng thế lực không nhỏ, thu không ít đồ tử đồ tôn, thiên diệu cung đệ tử, tổng có mấy ngàn chi chúng, cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Lui 10 000 bước giảng, đến một chút nhân số, tạo tạo thanh thế cũng là tốt. Thiên diệu tiên tử kiên trì, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không phản đối, tiêu chân nhân chỉ có thể thiểu số phục tùng đa số. Đại điển ngay, mấy ngàn xinh đẹp như hoa vô cực môn nữ đệ tử, tất nhiên sẽ trở thành một đạo cực kỳ tịnh lệ phong cảnh. Thiên tôn lĩnh tổng đàn đại khái bố cục, ở giữa không chung thấy liếc qua thấy ngay. Mặc dù từ Âu Dương Minh Hạo nơi đó đạt được lệnh bài, nhưng cường lực bài trừ thất sát trận, đối tổng đàn dày đặc công trình kiến trúc, hay là tạo thành nhất định hư hao. Bất quá nơi đây đã hoang phế ngàn năm, đa số kiến trúc sớm đã sụp đổ, cũng liền không quan tâm lại rách nát một chút dù sao tại cử hành trung hưng đại điển trước đó, khẳng định phải tiến hành trùng kiến. Bây giờ tiêu phàm cùng vô cực môn, có đầy đủ khổng lồ tài lực đến tiến hành cái này trùng kiến làm việc. Âu Dương Minh Nguyệt có vô cực môn tổng đàn kỹ càng bản vẽ, đây là tồn tại hạo thiên tông tổng đàn, nàng chưa từng không dám nói, lúc trước chèn ép vô cực môn, có hạo thiên tông một phần công lao. Âu Dương gia tộc đời trước tông chủ cùng lại đến thay mặt tông chủ, cùng vô cực môn trước đây trưởng giáo, quan hệ không thân, thậm chí là khẩn trương kiến tạo thiên tôn lĩnh tổng đàn thất sát trận, Hạo Thiên Tông là chủ lực. Tại kiến tạo thất sát trận trước đó, Hạo Thiên Tông tự nhiên phái người tìm tòi tỉ mỉ qua thiên tôn lĩnh tổng đàn, đem hết thảy đều hình cáo thị về sau, xây lại tạo đại trận, triệt để đem thiên tôn lĩnh tổng đàn phong bế. Âu Dương Minh Nguyệt đem phần này kỹ càng bản vẽ lấy ra ngoài, giao cho tiêu phàm. Đối đây, hai người đều rất thản nhiên, không có cái gì gánh nặng trong lòng. Âu Dương Minh Nguyệt mặc dù bây giờ quy về tiêu thị, quy về vô cực truyền thừa, nhưng cũng không cho rằng đời trước tông chủ làm như vậy có lỗi gì lầm. Một cái truyền thừa hơn mấy vạn năm lãnh tụ tông môn, bị kiếp nạn này, chính là đương nhiên. Trên thế giới này, vậy sẽ có chân chính trường thịnh không suy tông môn. Về phần trường sinh bất tử nhân vật, chỉ sợ cũng chỉ có tại trong truyền thuyết thiên tiên giới cùng thiên thần giới tồn tại. Kia cách bọn họ thực tế quá xa xôi, mặc kệ là tông môn, hay là người tu chân người, kinh lịch các loại kiếp nạn, là thiên kinh địa nghĩa. Vô cực môn nên có kiếp nạn này, Hạo Thiên Tông chỉ là may mắn gặp dịp, trở thành cầm đau người mà thôi. Có lẽ một ngày kia, đến phiên Hạo Thiên Tông gặp nạn, vô cực môn có lẽ lại sẽ chuyển biến làm lửa cháy thêm dầu người, thế sự vô thường, ai lại có thể nói rõ được sở. Thẳng như bọn họ hai vị không phải tông sư cấp đại thuật sư, chỉ sợ tại vấn đề này còn rất khó như thế tại ở sâu trong nội tâm đạt thành nhất trí, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảm thấy có chút xấu hổ. Mặc dù có thiên tôn lĩnh tổng đàn kỹ càng bản vẽ, âu dương minh nguyệt nhưng cũng là lần đầu thực địa du lãm tổng đàn tại nàng hay là một cái tiểu cô nương thời điểm thiên tôn lĩnh thất sát trận liền đã xây thành nàng đã không có cơ hội thực địa du lãm nơi đây đương nhiên nếu như nàng từ âu dương minh hạo nơi đó lấy được lệnh bài ngược lại là có thể du lãm một phen chỉ tiếc âu dương minh nguyệt thực tế không phải loại kia nhàn đến phát chán người âu dương minh nguyệt bồi tiếp tiêu phàm đi chung quanh một chút nhìn xem ngươi biết không ngươi năm đó lần đầu tiên tới thiên tôn lĩnh thất sát trận kỳ thật liền đã đối ngươi làm ra cực kỳ mãnh liệt phản ứng ta tại hạo dương thành đều cảm ứng được cảm nhận được thất sát trận tàn ra tàn dư sát khí âu dương minh nguyệt bỗng nhiên nói tiêu phàm cười nói lần kia thật là nguy hiểm kém chút liền hãm đi vào mang theo điểm mở ý đùa giỡn hiển nhiên đã sớm đem việc này xem như xem qua vân yên mảy may cũng không để trong lòng ngươi là thiên mệnh sở quy thất sát trận cũng không đả thương được ngươi âu dương minh nguyệt hé miệng cười một tiếng nói tựa như trăm hoa đua nở xinh đẹp không gì sánh được. Tiêu phàm nhịn không được vươn tay ra, cầm nàng tinh xảo mềm mại tay nhỏ, Âu Dương Minh Nguyệt giật mình, vô ý thức nhẹ nhàng thoáng dẫy ruộng. Cần biết ở đây, hai người bọn họ thân phận địa vị thực tế không thể coi thường, vô cực môn trưởng giáo chân nhân cùng thủ tịch đại trưởng lão. Dạng này tay cầm tay như là thiếu niên tình lữ, còn thể thống gì. Không ngờ tiêu phàm nắm rất chặt, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng thoáng dẫy ruộng, không có tránh thoát, lập tức liền nghĩ đến, dưới mắt toàn bộ thiên tôn lĩnh tuyệt đỉnh, cũng chỉ có hai người bọn họ không khỏi có chút nhếch lên khóe miệng lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc cho phép hắn đi tại tổng đàn một chút trọng yếu phương du lắm qua đi tiêu phàm chợt nhớ tới một cái quan trọng vấn đề thiên tôn lĩnh linh nhãn ở đâu âu dương minh nguyệt cho hắn tổng đàn trên bản vẽ cũng không có ghi rõ linh nhãn chỗ địa điểm điều này tựa hồ có chút rất không thích hợp theo lý thiên tôn lĩnh linh nhãn sở tại địa cùng phủ khố sở tại địa mới là trọng yếu nhất chỗ này trên bản vẽ lại đều không có biểu thị giống vô cực môn dạng này xưng hùng mấy chục ngàn năm thứ nhất tông môn phù khố cất giữ chi dầu tuyệt đối hẳn là một cái khiến ngoại nhân hoàn toàn khó có thể tưởng tượng thiên văn sổ tự tiêu phàm tự mình từng tiến vào thiên diệu cung bảo tàng mật thất tận mắt chứng kiến qua kho tàng phẩm phong phú riêng là phẩm tướng cực giai cao giai linh thạch liền đã phú khả địch quốc theo lẽ thường phân tích vô cực môn phù khố hẳn là càng là sẽ khiến vô số người điên cuồng nóng nhất tàng bảo đồ nhưng mà chẳng những trên bản vẽ không có biểu thị thậm chí đều chưa từng nghe người nhắc qua có quan hệ vô cực môn phủ khố truyền thuyết. Phảng phất vô cực môn căn bản liền không tồn tại phủ khố như. Không biết Âu Dương Minh Nguyệt đơn giản sáng tỏ đáp, không biết Tiêu Phàm rõ ràng có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng trên bản vẽ không biểu thì cái này hai nơi vị trí là vì giữ bí mật cần thiết. Có lẽ vô cực môn phủ khố cất giữ, sớm đã bị Hạo Thiên Tông cùng tông môn cướp sạch không còn. Như là đã không có kho tàng, tự nhiên cũng không có truyền thuyết sẽ không còn có người đối cái này liên quan chú. Âu Dương Minh Nguyệt nói, việc này ta cũng chuyên hỏi thăm qua đại ca, có quan hệ nơi này bí mật, hắn so ta rõ ràng hơn. Đại ca nói, lúc trước tiền bối tổ sư ở đây liền không có tìm được linh nhãn cùng phủ khố cái này sao có thể. Cũng không phải tiêu phàm không tin được Âu Dương Minh Nguyệt, thực tế cảm thấy Âu Dương Minh Nguyệt thuyết pháp này có chút không thể tưởng tượng. Thiên tôn lĩnh làm sao có thể không có linh nhãn, vô cực môn làm sao có thể không có phủ khố, Tại giải trừ thất sát trận về sau, tiêu phàm có thể rõ ràng cảm ứng được, thiên tôn lĩnh thiên địa linh khí cùng sinh mệnh tinh hoa chi dư giả, xa không phải địa phương khác có thể so sánh. Dù coi như là hạo thiên tông tổng đàn cùng long tuyển thành phiếu miểu phong, cũng không gì hơn cái này, thậm chí còn hơi có không bằng. Dù sao nơi này đã bị phong ấn hơn ngàn năm lâu, thiên địa linh khí cùng sinh mệnh tinh hoa vẫn luôn tại tích xúc, không có bị tiêu hao. Dạng này tinh thuần địa mạch linh khí, không có khả năng không có linh nhãn mà lấy vô cực thiên tôn năm đó đại thần thông, hắn cũng không có khả năng đem vô cực sơn cửa kiến tạo tại không có siêu cấp linh nhãn chỗ. Nhất định phải làm hậu thế tử tôn suy nghĩ, là không thể nào Âu Dương Minh Nguyệt đối với hắn chất vấn thế mà cũng đồng ý. Nghe nói, năm đó tiền bối tổ sư đã từng như vậy sự tình chuyên môn nghiên cứu thảo luận qua, mọi người nhất trí cho rằng, linh nhãn cùng phủ hố là nhất định tồn tại, chỉ bất quá ngoại nhân không cách nào tìm tới mà thôi tiêu phàm vẫn là hơi nhíu mày, nói coi như lúc trước thái hưng tổ sư bọn người thất thủ tại không gian phong bạo bên trong thiên tôn lính cũng không phải không có lưu thủ nhân viên chẳng lẽ liền không người biết được linh nhãn cùng phủ khố vị trí âu dương minh nguyệt lắc đầu nói cái này ta cũng không rõ ràng tin tưởng khẳng định là hỏi thăm qua lời nói này phải nhẹ nhàng linh hoạt đâu chỉ là hỏi thăm hơn phân nửa là trực tiếp siêu hồn lại nhanh làm việc gọn gàng còn không cần phải lo lắng bị lừa xem chừng cái này hai nơi chỗ bởi vì quá là quan trọng, cho nên mà chỉ có trong môn trọng yếu nhất mấy vị nhân vật trọng yếu phương mới hiểu, bình thường trong môn đệ tử, thậm chí là nguyên anh kỳ trưởng lão, cũng hoàn toàn không biết gì. Tỷ như thiên diệu cung bảo tàng bí điện, cũng chỉ có lịch đại cung chủ một người mới hiểu ra vào phương pháp. Tìm không thấy, vậy liền không tìm rồi. Tiêu phàm hỏi ngược lại, Âu Dương Minh Nguyệt cười cười, nói, tìm không thấy, tự nhiên là không tìm, dù sao muốn xây thất sát trận, tìm được linh mạch chi nhán, cũng là không tốt về phần phủ khố, tổ sư nhóm đều tin tưởng, dù cho tồn tại, cũng là tuyệt đối tìm không thấy cửa vào vì cái gì. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn hắn một chút, nói: Càn Khôn đỉnh tiêu phàm giật mình, có Càn Khôn đỉnh dạng này không gian trí bảo nơi tay. Vô cực môn tiền bối tổ sư, khẳng định sẽ đem cái này hai nơi trọng yếu chỗ lối vào thiết kế phải phi thường đặc biệt. Đoán chừng nhất định là cùng Càn Khôn đỉnh có liên quan nào đó, tỉ như nhất định phải có Càn Khôn đỉnh nơi tay, mới có thể mở ra thông đạo cửa vào cùng thiên diệu cung bảo tàng bí điện hay là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khó trách về sau, lại nhắc lên tìm kiếm càn khôn đỉnh luồng gió lớn. Dẫn đến vô cực môn lưu thủ đệ tử bị Nam Châu đại lục tất cả cao giai người tu chân truy sát, cuối cùng đại bộ phận phân nuốt hận mà kết thúc. Cố nhiên bởi vì càn khôn đỉnh là khó gặp thông huyền linh bảo chính phẩm, càng quan trọng chính là có thể dựa vào cái này mở ra vô cực môn phủ khố, kia phải là bao lớn một bút tài phú. Chỉ là về sau vẫn luôn không có kết quả, những tổ sư kia nhóm nhịn không được thất sát trận rốt cục kiến tạo thất sát trận hoàn thành về sau không có ra vào lệnh bài cũng không có cản khôn đỉnh tung tích rốt cục lại cũng không có người nhớ thương vô cực môn phủ khố tiêu phàm lông mày lập tức nhau minh bạch là minh bạch nhưng quang minh trắng nguyên nhân vô dụng hắn không phải người bên ngoài hắn là vô cực môn trưởng giáo chân nhân phải đem hai địa phương này tìm ra âu dương minh nguyệt nhẹ nói chiếm bài học đi đã dùng xem bói chi pháp ngay cả thất giả giới long thần đảo địa phương như vậy đều có thể tìm tới. Tại vô cực môn tổng đàn tìm kiếm hai nơi nhất định tồn tại chỗ bí mật, hẳn là cũng sẽ có điều chỉ dẫn. Đề nghị này, lại là cùng tiêu phàm suy nghĩ trong lòng, không mưu mà hợp. Lập tức hai người cũng không cầm khang làm dáng, liền ở tại chỗ, đều chiếm bài học. Hai mảnh tiểu xảo linh lung màu trắng trúc quẻ, song mặt chiều dương, nằm tại Âu Dương Minh Nguyệt bàn tay nhỏ trắng noãn bên trong. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn kỹ hai mảnh trúc quẻ, nhìn nhìn lại tiêu phàm, thần sắc trên mặt bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Như thế nào, tiêu phàm cũng chú ý tới Âu Dương Minh Nguyệt cổ quái thần sắc, nhịn không được thấp giọng hỏi. Chí Dương chi quẻ, cái này quẻ tượng, trực tiếp ứng trên người người Âu Dương Minh Nguyệt nói, lại có chút cảm khái. Cái này quẻ tượng không có nửa điểm mập mờ, minh bạch không sai lầm chỉ dẫn hướng tiêu phàm, tựa hồ tiêu phàm mới là giải khai đây hết thảy bí ẩn mấu chốt. Tiêu phàm thần sắc, lập tức cũng biến thành 10 điểm cổ quái. Người lại như thế nào, âu dương minh nguyệt hỏi ngược lại tiêu phàm nở nụ cười khổ chốc lát mới lên tiếng ta quẻ tưởng cũng là trực tiếp chỉ dẫn hướng chính ta thế nhưng là ta hiện tại một đầu bột nhão không phải sao một điểm đầu mối đều không có a à. hai người bói toán kết quả đúng là như thế nhất trí kinh người đều hiểu không sai lầm chỉ hướng tiêu phàm phảng phất chỉ cần hắn vừa hiện thân linh mạch chi nhãn cùng vô cực phủ khố liền sẽ chủ động xuất hiện nhưng mà sự thật lại là tiêu phàm hoàn toàn bị làm được không biết nên từ đâu bắt đầu hắn thật không biết kia hai nơi chỗ đến cùng như thế nào tìm kiếm thế nhưng là xem bói kết quả như thế nhất trí hẳn là sẽ không sai đến cùng cái này quẻ tượng sẽ ứng ở nơi nào tiêu đại ca người tìm ta đang lúc tiêu chân nhân vô kế khả thi thời điểm trong đầu bỗng nhiên vang lên trống trơn nhi thanh âm thanh thúy tiêu phàm không khỏi ngây ra một lúc kinh ngạc nói không có a à, không có ta rõ ràng cảm giác người đang tìm ta ta cũng đang muốn tìm ngươi đây. Ngươi biết không, ta đã phá giải một cái hỗn độn đồ. Lúc này, tiêu phàm cần trong đầu chuyển một vòng tròn, mới có thể ý thức được chống trơn nhi ý trong lời nói, lập tức vừa mừng vừa sợ nói. Phá giải một cái hỗn độn đồ, vậy ngươi tìm tới cái gì rồi? Chống trơn nhi chi ý, chính là hắn phá giải càn khôn đỉnh bên trong một chỗ bí mật, tiêu phàm nhìn thấy, đầy trời hỗn độn đồ án, thần bí lấp lánh, chống trơn nhi suy đoán, mỗi một chỗ hỗn độn Ngưu toan về sau, khả năng đều ẩn giấu đi càn khôn đỉnh một chỗ cơ mật, rất có thể sẽ thông hướng đại thế giới khác. Thậm chí vô cùng có khả năng chính là càn khôn đỉnh tự thân mang theo đại thế giới. Không gian trí bảo, chính là thần kỳ như thế. Tiêu phàm chỉ là không nghĩ tới, chống chân nhi nhanh như vậy liền phá giải một cái hỗn độn đồ. Ta tìm được mặt khác một bức tranh án, nhưng là ta không biết bức đồ án này là có ý gì, tựa như là một bức bản đồ. Chống chân nhi thanh âm nghe đã dậy chưa hưng phấn như vậy, tương phản còn có chút huệ hoài. Thật vất vả phá giải một chỗ hỗn độn đồ án, kết quả hay là xem không hiểu, cái này phiền muộn phải. Ta cho ngươi xem một chút." Không cùng Tiêu Phàm mở miệng, trong đầu của hắn đã tự động hiện ra kia bức bản đồ. Cái này bức bản đồ cực kỳ đơn giản sáng tỏ, Tiêu Phàm cơ hồ xem xét liền biết. Trường Sinh Điện, đây là Trường Sinh Điện địa đồ. Trường Sinh Điện là vô cực môn tổng đàn thần thánh nhất chỗ, cung phụng chính là vô cực thiên tôn kim thân pho tượng, cùng vô cực môn liệt tổ liệt tông thần chủ vị. Những này liệt tổ liệt tông bên trong, có mấy vị là tu luyện tới hiểu linh hậu kỳ, thuận lợi phi thăng huyền linh thượng giới. Đa số thì là chưa có thể đột phá đến cảnh giới cao như vậy, cuối cùng tại toa ma giới tỏa hóa về thần. Nghiêm cách thuyết, cái này kỳ thật chính là vô cực môn tổ miếu, cũng là thiên tôn lĩnh tổng đàn bảo trì hoàn hảo nhất công trình kiến trúc, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tổn hại, liền bên trong đồ vật đều nhìn không ra bị di động qua dấu hiệu. Đủ thấy lúc trước những cái kia tại vô cực môn tổng đàn tu kiến thất sát trận các đại nam đối vô cực thiên tôn cùng vô cực môn liệt tổ liệt tông trong lòng kính sợ, không dám lỗ máng. Nhất là vô cực thiên tôn, là công nhận toa ma giới đại cứu tinh. Về sau lại thuận lợi phi thăng lên giới, số vạn năm trôi qua, nếu như tại huyền linh thượng giới không có gặp được cái gì ngoài ý muốn, hẳn là đã sớm phi thăng thành tiên. Hắn tại hạ giới kim thân tượng nặn, ai dám làm tổn thương. Kim thân điêu giống loại vật này, từ trước đều là thần bí nhất, bị cho rằng cùng bản tôn ở giữa. Có thiên ti vạn lũ liên hệ, Dạng này truyền ngôn, tự nhiên là thả tin rằng là có còn hơn là không. Vạn nhất là thật, người hạ giới, ai có thể xứng đáng vô cực thiên tôn lôi đình chi nộ. Tiêu phàm vừa rồi đã cùng Âu Dương Minh Nguyệt cùng một chỗ, tại trường sinh điện tế bái qua liệt tổ liệt tông. Cũng coi là vì Âu Dương Minh Nguyệt quy về vô cực môn cử hành một cái nghi thức, đem việc này hướng liệt tổ liệt tông chính thức bẩm báo, từ nay về sau, Âu Dương thị thoát ly hạo thiên tông. Đưa về tiêu gia tộc cửa, trở thành vô cực đệ tử. Nhưng bây giờ, Chống Trơn Nhi lại đem trường sinh điện địa đồ, trực tiếp bắn ra đến trong đầu của hắn. Chống chân Nhi nói được rõ ràng, đây là hắn tại càn khôn đỉnh bên trong phá giải một bức hỗn độn mưu toan sau đạt được kết quả. Tiêu phàm cơ hồ lập tức tiện ý thức đến, đây là quẻ tượng chỉ dẫn. Hắn muốn tìm linh mạch chi nhãn cùng vô cực phủ khố. Manh mối ngay tại trường sinh điện bên trong, nếu không, chống Trơn Nhi sẽ không vô duyên vô cớ cảm thấy tiêu phàm đang chịu hoán hắn. Khó trách xem bói về sau, Quẻ tượng trực tiếp chỉ hướng bản thân hắn. Mắt thấy Tiêu Phàm bỗng nhiên xuất thần, Âu Dương Minh Nguyệt liền lẳng lặng đứng ở một bên, cũng không ra quấy rầy. "Đi, đi Trường Sinh Điện chốc lát." Tiêu Phàm hai mắt vừa mở, nói, trong giọng nói có chút hưng phấn. Âu Dương Minh Nguyệt cũng không nhiều hỏi, dưới chân độn quang cùng một chỗ, hai người sóng vai hướng Trường Sinh Điện phương hướng kích bắn đi. Mặc dù nàng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là Tiêu Phàm tất nhiên cần phải đến một loại nào đó chỉ dẫn quẻ tượng đã chỉ hướng hắn, hẳn là sẽ không sai. Trường sinh điện thiết lập tại thiên tôn lĩnh sau trên sườn núi cản gió chỗ, nhẹ tùng thúy bách vần quanh, cảnh vật tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trừ tòa đại điện này cùng hai bên điện thờ phụ, phương viên số trong vòng 10 dặm, chính là xanh ngắt rừng tùng bách, không còn gì khác công trình kiến trúc. Tiêu phàm mới vừa tới trường sinh điện bái kiến thời điểm, vừa đi tiến vào trong điện, lập tức liền cảm ứng được, đầu óc đặc biệt thanh tình, nhất là đối trường sinh tướng lĩnh ngộ, tựa hồ càng nhạy cảm một chút. Từ khi tại mê hồn đảo đạt được trường sinh tướng về sau, tiêu phàm cơ hồ chỉ cần một có thời gian rảnh rỗi, liền trong đầu nghiên cứu bản này ý tưởng. Theo hắn tu vi tinh tiến vào, thiên nhân tướng sớm đã tu luyện tới tầng thứ 6 cảnh giới tối cao, trong đầu thỉnh thoảng sẽ toát ra một chút mới đổ vật, ẩn ẩn cảm thấy cái này kỳ thật chính là sắp đột phá đến cấp bậc cao hơn điểm báo trước. Dạng này sự tình, tiêu phàm từng chịu qua chuyên môn huấn luyện. Ở địa cầu thời điểm, bởi vì là thiên nhân tướng, trường sinh tương hòa tạo hóa tướng độ dài tán giật, tiêu phàm liền từng thử qua đem luân hồi tướng tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn về sau, đẩy ngược thiên nhân tướng, mặc dù có không ít sai lầm chỗ, nhưng cũng có thể nhìn trộm đến thiên nhân tướng một chút ra mau. Bây giờ tìm được hoàn chỉnh trường sinh tướng độ dài, tiêu phàm tự nhiên lập tức tay nghiên cứu. Đương nhiên, bởi vì hắn tu vi cảnh giới không đủ, dưới mắt chỉ là tại nghiên cứu lĩnh ngộ mộ một chút đơn giản nhất thiên chương còn không thể nói đã đăng đường nhập thất. Bất quá tiêu phàm tin tưởng, nếu như hắn có thể tại ý tưởng trên có đột phá, trái lại liền nhất định có thể trợ giúp hắn đột phá trên việc tu luyện bình cảnh, sớm ngày đặt chân ngộ linh kỳ. Thôn vệ mặt khác nửa viên ngân dược lôi bằng nội đan về sau, tiêu phàm ẩn ẩn cảm thấy, ngộ linh kỳ bình cảnh, đối với hắn mà nói, kỳ thật đã không tồn tại. Hắn lúc nào cũng có thể đột phá, tranh lệch chỉ là một cơ hội. Bất quá cái này cơ hội đến cùng sẽ tại khi nào xuất hiện, vậy liền không được biết. Loại chuyện này vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt, không thể cưỡng cầu lần thứ hai đi tiến vào trường sinh điện, cảm giác giống nhau lập tức lại xuất hiện. Bất quá lần này, tiêu phàm lại không có thời gian đi cẩn thận lĩnh ngộ tướng thuật, lập tức hướng về vô cực thiên tôn cao lớn kim thân điêu khắc xá giải tới đất, miệng lẩm bẩm một đoạn pháp quyết thốt ra. Chống trơn nhi đưa tiến vào trong óc hắn bước kia trường sinh điện trên bản đồ, còn không ngừng lấp lánh lấy một đoạn phù văn, chính là tiêu phàm hiện đang cầu khẩn đoạn này pháp quyết. Bỗng dưng, trừ hào quang màu đỏ lấp lánh, càn khôn đỉnh bắn ra, tại đỉnh đầu hắn xoay chậm chậm. Trong chấp nhóm này, tiêu phàm bỗng nhiên cảm giác, càn khôn đỉnh cùng hắn ở giữa tâm ý tương thông ăn ý, tựa hồ yếu bớt mấy phân, trở nên cùng hắn như gần như xa. Mà kỳ quái là, trong lòng của hắn lại cực kỳ yên tĩnh, mảy may cũng không cảm thấy kinh hoàng. Cùng lúc đó, mấy chục đạo như có như không lực lượng, từ bốn phương tám hướng phóng tới. Cái này lực vô hình, chính là xuất từ vô cực thiên tôn kim thân điêu khắc cùng hai bên liệt tổ liệt tông thần chủ vị, rất nhanh mấy chục cỗ lực vô hình liền hội tụ đến càn khôn đỉnh phía trên. Trong chốc lát, càn khôn đỉnh quang mang bắn ra bốn phía, từng đạo trừ màu đỏ hỗn độn đồ án bay múa mà ra, đem hai người bao khỏa trong đó. Hai người chỉ cảm thấy bốn phía siết chặt, liền cảm giác được một cỗ khổng lồ không gian chi lực, đem thân thể của bọn hắn một mực cầm cố lại. Không muốn kháng cự, an tâm liền tốt tiêu phàm vội vàng hướng Âu Dương Minh Nguyệt truyền âm nói. Lấy hắn cảnh giới lớn tiến vào không gian thuật, tự nhiên có thể cảm nhận được, cái này không gian chi lực tuy mạnh, nhưng cũng không có ác ý, tương phản 10 điểm nhu hòa lập tức hào quang màu nhũ bạch lấp lánh hai người đảo mắt liền từ trường sinh điện biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi sau một lát trước mắt rộng mở trong sáng một chỗ phồn hoa như gấm cây xanh dâm mát mỹ lệ vườn hoa xuất hiện tại trước mặt hai người tràn trề đến cực điểm linh lực đập vào mặt linh lực chi dồi dào sinh cơ chi tràn đầy dường như không tại thánh linh nguyên dưới mặt đất tiêu phàm lần thứ nhất đặt chân thanh toan nghe thánh linh nguyên địa thời điểm liền là cảm giác như vậy Linh mạch chi nhãn Âu Dương Minh Nguyệt nói, ngữ khí 10 điểm khẳng định. Hai người dưới chân độn quang cùng một chỗ, chậm rãi bay lên trên trời, đánh giá cái này linh nhãn chi địa toàn cảnh, cảm giác bên trên, cùng thiên diệu cung bảo tàng bí điện giống nhau đến mấy phần, chỗ kia bảo tàng bí điện, cũng là một cái lớn vườn hoa. Chỉ bất quá, thiên diệu cung bảo tàng bí điện, quy mô xa xa không đuổi kịp cái này linh nhãn chi địa, giữa hai bên, hoàn toàn không thể so sánh mà lại thiên diệu cung bảo tàng bí điện là dựa vào một ngụm cỡ nhỏ linh tuyền tại cung cấp linh lực, ngược lại còn không bằng ngoại giới linh khí rồi rào như vậy. Nơi đó chỉ là một cái đơn thuần tàng bảo các, không phải nơi tu luyện. Tiêu phàm hỏi, Minh Nguyệt, Hạo Thiên Tông cũng có cùng loại linh nhãn chi địa A. Nhìn thấy cái này quy mô cơ hồ không tại thánh linh nguyên dưới mặt đất linh nhãn chi địa, tiêu phàm trong lòng rung động cùng mừng rỡ, có thể nghĩ. Có, nhưng không phải cái bộ dáng này. Hạo Thiên Tông linh nhãn chi địa, là phân tán, bị chế tạo thành mười mấy gian độc lập mật thất. Không giống nơi này, hoàn toàn là một không gian riêng biệt. Khó trách tất cả mọi người tìm không thấy nơi này, càn khôn đỉnh mới là mở ra chìa khóa nơi này, Âu Dương Minh Nguyệt cũng lộ ra vẻ tán thán. Không hề nghi ngờ, vô cực môn cái này linh nhãn chi địa quy mô, so Hạo Thiên Tông càng lớn, chỉ ít có thể đồng thời dung nạp 30, 40 người tu luyện, so Hạo Thiên Tông mười mấy gian linh nhãn mật thất có thể dung nạp người tu luyện phải hơn rất nhiều. Nơi này hẳn là vô cực môn trường thịnh không suy, mấy chục ngàn năm một mực danh xưng Nam Châu đại lục thứ nhất tông nguyên nhân căn bản. Chỉ có có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được càng nhiều tu sĩ cấp cao đến, tông môn lực lượng mới có thể ngày càng lớn mạnh, từ đầu đến cuối không suy. Dạng này cơ mật, đương nhiên phải chặt chẽ bảo thủ, xem chừng chỉ có lịch đại vô cực môn trưởng giáo cùng số ít mấy vị nhân vật trọng yếu, tỉ như thủ tịch đại trưởng lão loại hình, mới hiểu mở ra linh nhãn chi địa bí quyết, đồng thời còn nhất định phải có được càn khôn đình, nếu không, ngoại nhân là vô luận như thế nào đều tiến vào không tới nơi này. Sợ rằng cũng phải có, càn khôn đỉnh mới có thể chế tạo ra dạng này không gian độc lập tới. Đem phương viên mấy chục ngàn bên trong thậm chí mười mấy trong vòng vạn dặm linh khí tinh hoa cùng sinh mệnh tinh hoa, đều tụ tập đến nơi đây, tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Tiền bối tổ sư năm đó, thật đúng là là đại thủ bút Âu Dương Minh Nguyệt Tán Thán nói. Tiêu phàm cũng mỉm cười gật đầu. Tương lai nếu là có thể đem không linh đảo vạn kiếm cốc phong nhãn chi địa cũng khai thác ra đến, tăng thêm thánh linh nguyên địa, vô cực môn liền sẽ có được ba khu tinh thuần nhất linh mạch chi nhãn, có thể gia tốc bồi dưỡng được càng nhiều cao giai đệ tử. Trung Hưng có hy vọng. Tại không trung xem qua linh nhãn chi địa toàn cảnh về sau, hai người dưới chân độn quang khẽ động, không hẹn mà cùng hướng đông bên cạnh phi độn quá khứ. Nơi đó có một cái to lớn điện đường, mặc dù điện đường bên ngoài có bảy cấm chế, nhưng vẫn như cũ che giấu không được bên trong bảo vật khí tức, Từng tia từng sợi thấu ra. Phủ Khố, đây là hai người cộng đồng nhận biết, khó trách tại địa phương khác tìm không thấy vô cực môn phủ khố, nguyên lai like cũng xây ở cái này linh nhãn chi địa, thứ nhất là lý do an toàn, thứ hai cũng là mượn nhờ nơi đây rồi giàu đến cực điểm thiên địa linh khí cùng sinh mệnh tinh hoa, có lợi cho pháp bảo trường kỳ bảo tồn. Pháp bảo thông linh, đây là tu chân giới chung nhận thức. Tòa này điện đường cực kỳ to lớn, không dưới vô cực điện. Nhưng đại điện chính trên cửa, nhưng không có cửa biển. Cửa biển là cho người khác nhìn, nếu là tại dạng này ẩn bí chi địa, cái tên này liền bớt, vô luận như thế nào gọi đều có thể. Muốn tới làm năm tại vô cực môn nội bộ, đối tòa này bảo khố hay là có một cái ước định mà thành xưng hô. Tiêu phàm cảm thấy, vẫn là phải gọi là tàng bảo các. Đơn giản sáng tỏ, tàng bảo các bốn phía, thiết trí đơn giản cấm chế. Có thể tiến vào nơi đây tới tu luyện, đều đều là trong tông môn thiên phú tối cao, tài năng xuất chúng nhất đệ tử, có lẽ lập xuống đặc biệt công huân, đạt được đặc biệt ban thưởng đệ tử, đều là có thể tin được, tuyệt sẽ không xông loạn tàng bảo các. Tiêu phàm hai người khẽ dựa gần, cảm ứng được trên người hắn càn khôn đỉnh khí tức, cấm chế tự động giải trừ, bọn hắn có thể trực tiếp tiến vào tàng bảo các. Tiêu phàm vừa tiến vào tàng bảo các, lập tức liền hiểu được, vì cái gì nơi này cấm chế như vậy thư giãn. Bởi vì tàng bảo các trong chính sảnh ương, một cái màu đen trên kệ, liền trưng bày một mặt to lớn gương đồng, đường kính trọn vẹn vượt qua một trường, dù là tiêu phàm đã đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao. Bị mặt này cử hình gương đồng vừa chiếu dọi một cái, hay là cảm thấy áp lực cực lớn đập vào mặt. Kính chiếu yêu, Âu Dương Minh Nguyệt lấy làm kinh hãi, thốt ra, kia cô áp lực cực lớn, tại tiêu phàm trên thân phất một cái mà qua, liền là tan biến tại vô hình, tựa hồ vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nha, món bảo vật này là lai lịch gì? Thân là vô cực môn trưởng giáo chân nhân, đi tới trong nhà mình tàng bảo các, nhìn thấy kiện thứ nhất chấn điện chi bảo, liền còn muốn hỏi người khác, tiêu chân nhân cũng coi là vô cực môn từ trước tới nay nhất kỳ hoa trưởng giáo. Cũng may bị hỏi cái này, là nhà mình lão bà, miễn cưỡng còn lưu lại mấy phân mặt mũi. Âu Dương Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, căn cứ điển tịch ghi chép, món bảo vật này mặc dù không phải vô cực môn chấn giáo tam bảo một trong, nhưng cũng là vô cực môn có ít lợi hại nhất mấy món trí bảo, là năm đó vô cực môn đời thứ 16 trưởng giáo tổ sư thần mục chân nhân bản mệnh pháp bảo. Mà thần mục chân nhân, là công nhận mấy vị cuối cùng đặt chân ngộ linh hậu kỳ. Phi thăng huyền linh thượng giới vô cực tông sư một trong. Cái này kính chiếu yêu, không biết là lấy loại nào chất liệu luyện chế mà thành, đối hết thảy tà ma ngoại đạo đều có trời sinh phân biệt năng lực, phàm là địch nhân. Tại kính chiếu yêu dưới, đều không chỗ che thân tiêu phàm bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách muốn đem kính chiếu yêu đứng ở tàng bảo các trong chính sảnh ương. Bất luận cái gì lòng mang ý đồ xấu tà ma ngoại đạo, vừa tiến vào trong biển, Lập tức liền sẽ bị kính chiếu yêu chủ động công kích. Ngay cả Tiêu Phàm đều cảm nhận được áp lực cực lớn, cái này kính chiếu yêu uy lực. Có thể nghĩ, món pháp bảo này nhưng thật ra là chuyên môn vì chính ma đại chiến mà luyện chế, thần mục tổ sư chấp trưởng bản môn thời điểm, chính là Nam Châu đại lục chính ma đại chiến kịch liệt nhất thời điểm, thần mục tổ sư thu thập khắp thiên hạ tốt nhất vật liệu, hao phí vô số tinh lực tâm huyết, luyện thành món pháp bảo này, tại chính ma chi chiến bên trong, nhiều lần đại bại ma nhân nghe nói toàn lực kích phát kính chiếu yêu uy năng, dù coi như ma quân có 10 triệu chi chúng, cũng có thể quét qua mà diệt nói đến đây, Âu Dương Minh Nguyệt nhìn tiêu phàm một chút. Hiện tại, người vừa vẫn cần dùng đến bây giờ giao diện đại chiến hừng hực khí thế, thất dạ giới ma quân phô thiên cái địa, tiêu phàm đã tuyển vào lúc này trùng kiến vô cực sơn cửa, tự nhiên là chuẩn bị sẵn sàng, không tiếc cùng thất dạ giới ma quân quyết nhất tử chiến. Có như vậy một kiện lợi khí nơi tay, sức chiến đấu lập tức trên diện rộng tiêu thăng. Tiêu phàm nói, Mặc dù như thế, cũng phải nhìn món bảo vật này cùng ta ném không hợp ý thần khí thông linh, mặc dù hắn là vô cực môn đương đại trưởng giáo, tu luyện chính là chính tông nhất hạo nhiên chính khí, nhưng là có hay không có thể được đến bảo vật tán thành, đem thần khí bỏ vào trong túi, kia còn hai chuyện. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, trong điển tịch chỉ ghi chép, kính chiếu yêu tại thần mục tổ sư trong tay là như thế nào uy phong hiển hách, nhưng mà thần mục tổ sư sau khi phi thăng, kính chiếu yêu như vậy yên tĩnh lại, về sau cũng không còn thấy vị nào vô cực cao nhân là thúc đẩy kính chiếu yêu vì bản mệnh pháp bảo. Có lẽ dù ai cũng không cách nào đạt được bảo vật tán đồng A. Về phần thần mục tổ sư phi thăng thời điểm, vì cái gì không đem bản mệnh pháp bảo tùy thân mang theo, lại là không được biết. Tiền bối tổ sư tâm tư, thời gian qua đi hơn mấy vạn năm, nơi nào còn đoán được. Thử một chút đi chốc lát, Âu Dương Minh Nguyệt nói. Tiêu phàm khẽ gật đầu, hướng về bảo vật khom người hạ bái, miệng lẩm bẩm ông một tiếng khe kêu kính chiếu yêu lập tức liền có phản ứng hoàng sáng lóng lánh bên trong to lớn mặt kính nhanh chóng co lại nhỏ trong khoảnh khắc liền trở nên chỉ có vài tắc lớn nhỏ từ trên giá gỗ bay vọt lên trực tiếp hướng tiêu phàm bay tới tiêu phàm nâng tay khẽ vẫy đem bảo kính tiếp trong tay cẩn thận thưởng thức chỉ thấy bảo kính mặt ngoài mặc dù hơi có vẻ cổ xưa lại lóng lánh cổ pháp phù văn lộ ra cực kỳ thần bí thưởng thức một trận về sau tiêu phàm liền trịnh trọng đem bảo kính thu vào ngươi lấy đi kính chiếu yêu nơi đây cấm chế muốn một lần nữa bố trí mới được âu dương minh nguyệt nhắc nhở một câu bây giờ nặng dựng sơn môn vô cực môn người xuất thân lai lịch ngũ hoa bát môn khó tránh khỏi vàng thao lẫn lộn nhiều hơn mấy phân cẩn thận tổng là không sai cùng nó đến lúc đó ra chỗ sơ xuất lại đến trừng phạt người gây ra họa còn không bằng sớm làm phòng bị dự vì đó chỗ tiêu phàm gật đầu nói phải sau đó bọn hắn tại cái này to lớn điện đường bên trong phát hiện không ít phẩm tướng thượng giai bảo vật trong đó không ít đều là pháp bảo cực phẩm khi thật không hổ là mấy chục ngàn năm đến danh xưng thứ nhất tông môn siêu cấp đại phái lại có nhiều như vậy pháp bảo cực phẩm cất giữ tại tàng bảo các bên trong vẫn chưa phân phát cho trong môn đệ tử sử dụng đủ thấy vô cực môn giàu có ngay cả âu dương minh nguyệt đều thấy có chút sững sờ cái này quả nhiên là tài đại khí thô a tiêu phàm thật không có lại thu những pháp bảo khác hắn có cao giai pháp bảo đã không ít mấu chốt là phải mức độ lớn nhất phát huy ra pháp bảo uy năng nếu không số lượng lại nhiều, cũng không quá mức tác dụng. Âu Dương Minh Nguyệt tuyển một mặt màu đen tấm thuẫn, nói đến, kia mặt màu đen tấm thuẫn nhưng thật ra là một bức quyển trục. Mềm mại dị thường, cuốn thành một quyển bày đặt ở chỗ đó, thậm chí một trận bị ngộ nhận là một loại nào đó điển tịch quyển trục. Thẳng đến Âu Dương Minh Nguyệt đem nó tung ra đến, mới phát hiện là một mặt tấm thuẫn. Tựa hồ là lấy một loại nào đó linh thú thuộc gia luyện chế mà thành, xúc cảm cực dai, về phần phòng ngự uy lực đến cùng như thế nào cũng chỉ có thể đơn giản kiểm tra một chút. Ở đây, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không thể đem hết toàn lực hướng mặt này tấm thuẫn phát động tiến công. Bất quá mặt này tấm thuẫn một mình chiếm cứ một kiện phòng bảo tàng, nghĩ đến tuyệt sẽ không là bình thường bảo vật. Toàn bộ đại điện phía đông đều đều là tàng bảo các, cất giữ lấy đủ loại pháp bảo, về phần đệ tử cấp thấp sử dụng pháp khí, nơi này cũng có một chút. Bất quá số lượng không tính quá nhiều, đương nhiên, sánh vai giai pháp bảo số lượng khẳng định nhiều hơn một chút, nhưng mà tương đối nhân số phải hơn rất nhiều đệ tử cấp thấp mà nói, những pháp khí này số lượng liền lộ ra tương đối ít. Dạng này bí ẩn chỗ, dùng để cất giữ đại lượng đệ tử cấp thấp mới sử dụng pháp khí. Thực tế quá mức lãng phí, mà lại pháp khí luyện chế cũng xa so pháp bảo luyện chế muốn đơn giản hơn nhiều, nặng dựng sơn môn về sau, chịu chắc chắn lúc tổng đàn thành lập được chuyên môn luyện khí ti. Vì đại lượng mới tuyển nhận đệ tử cấp thấp chế tạo tiện tay pháp khí. Đại điện về phía tây, phía trước một nửa là phủ khố tại một gian linh khí mờ mịt trong mật thất dù coi như là tiêu phàm cũng tốn không ít thời gian mới rốt cuộc đi tiến vào cái này mật thất dù là âu dương minh nguyệt sớm đã nhìn quen cảnh tượng hoành tráng cho tới bây giờ đều xem linh thạch như cặn bã nhìn thấy trong mật thất chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng cái này đến cái khác hộp ngọc cùng trong hộp ngọc linh khí phi phàm từng đống cao dai linh thạch đại trưởng lão cũng không khỏi phải hít vào một ngụm khí lạnh phú khả địch quốc giảng đại khái chính là loại tình hình này thoáng như một phàm nhân xông tiến vào quốc gia kim khố nhìn thấy tất cả trên kệ chất đống tất cả đều là từng bó mực in thơm nước tiền tài cảm giác kia cùng thần sắc liền cùng tiêu phàm âu dương minh nguyệt hiện tại đồng dạng tiêu phàm cùng âu dương minh nguyệt đều không có đi động những linh thạch này bọn hắn thân ra hào phóng bây giờ tùy thân mang theo linh thạch liền đủ nhiều tại bất luận cái gì giao dịch hội có thể mua hạ bất luận cái gì muốn mua bảo vật khoản này phú khả địch quốc linh thạch còn tiếp tục cất giữ ở chỗ này cho thỏa đáng cùng chân chính cần thời điểm lại nói chân chính để bọn hắn giật nảy cả mình, lại cao hứng không hiểu, là một gian khác phòng bảo tàng bên trong nhìn thấy đại lượng vật liệu luyện khí, cùng linh đan linh dược. Một chút vật liệu luyện khí phẩm tướng chuyện tốt, chi nạn phải, quả thực không cùng luân so, trong đó thậm chí còn có không dưới kim giao vương bản mệnh vẩy dùng quý giá vật liệu, đem những tài liệu này hảo hảo lợi dụng, từ hoàng đường như thế tông sư cấp luyện khí sư đến tự mình chủ trì tế luyện lời nói lại luyện chế mấy món pháp bảo cực phẩm thậm chí luyện chế một hai kiện phỏng chế thông huyền linh bảo cũng không tính là nhiều khó khăn. Về phần linh đan linh dược, cùng chỉ trải qua sơ bộ bào chế dược liệu, càng là trồng tích như sơn, thậm chí không dưới bách hùng băng phủ khố, để tiêu phàm vị này chính tông y thánh Đâu giật mình không phải tiểu. Đại điện phía tây cuối cùng một cái mật thất, thì là tàng kinh các. Vô cực môn truyền thừa công pháp, lịch đại tổ sư tu luyện tâm đắc, cùng với các môn phái siêu quần bạt tụy truyền thừa công pháp, đều cất giữ không ít. Từng mảnh từng mảnh thẻ tre, phân loại, bày ra phải chỉnh chỉnh tề tề. Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt tại Tàng Kinh Các đợi thời gian dài nhất, cơ hồ đem Tàng Kinh Các tất cả điển tịch đều thô thô đọc một bên. Ra ngoài ý định chính là, Tiêu Phàm vẫn chưa ở đây tìm tới tạo hóa tướng, thậm chí ngay cả trường sinh tướng đều là không hoàn chỉnh, ngược lại là hắn tại kim bằng tôn giả trong mật thất đạt được kia phần trường sinh tướng hoàn chỉnh nhất. Xem ra năm đó vô cực môn, cũng kinh lịch không thiếu phong mưa khó khăn chắc trở. Đời thứ ba tổ sư thông thiên tổ sư còn sót lại một phần kiếm phổ, để tiêu phàm cảm thấy ngoài ý muốn kinh hỉ phần này thông thiên kiếm quyết, chẳng những là vô cực chín kiếm chân chính khởi nguyên, hơn nữa còn ghi chép một cái thông thiên kiếm trận, so tiêu phàm tự hành lĩnh ngộ vẩy rồng kiếm trận tinh diệu hơn được nhiều. Tiêu phàm vừa đọc phía dưới, liền lại yêu thích không buông tay, lúc này phục chế một phần, lưu tại mình chữ vật vòng tay bên trong, chuẩn bị tinh tế nghiên cứu. Nếu như kiếm trận uy lực có thể nâng cao một bước, tự nhiên là khiến người vui vẻ đại hảo sự. Chuyến này, thật đúng là thu hoạch tương đối khá. Đại triệu quốc, Hoàng lịch, giáp năm, nguyên ngày chính. Giờ thìn, đô lương thành vô cực sơn thiên tôn lĩnh, pháo mừng oanh minh. Vô cực môn nặng dựng sơn môn đại điển, chính thức bắt đầu. Minh phóng pháo mừng, đây là tiêu trưởng giáo tiên phong, trước đó, bất kỳ cái gì tông môn khánh điển bên trên, đều không có dạng này khâu. Nhưng không thể không nói, oanh minh pháo mừng âm thanh, cùng pháo mừng bay lên không trung về sau rực rỡ màu sắc, lập tức vì khánh điển bằng thêm rất nhiều trang nghiêm khí tức. Đoán chừng từ đó về sau, loại này khánh điển hình thức liền sẽ tại Nam Châu đại lục dần dần lưu truyền ra tới. Trùng kiến đại điển long trọng trang nghiêm, trưởng giáo chân nhân Tiêu Phàm tự nhiên là đại điển bên trên xuất sắc nhất minh tinh, một bộ bạch bào, trường thân ngọc lập, phong thần tuấn lãng. Mặc dù sớm có nghe thấy, không ít quý khách còn là bị Tiêu chân nhân tuổi trẻ rung động. Tại tu chân giới, các loại chú nhan thuật lưu truyền, một người bề ngoài không thể nào phán định số tuổi thật sự của hắn. Thế nhưng Tiêu Phàm từ trong ra ngoài phát ra kia cỗ mạnh mẽ tinh thần phấn chấn, lại làm cho người một chút liền có thể nhìn ra được, số tuổi thật sự của hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua 200 tuổi. 200 tuổi liền tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ đại thành cảnh giới, chỉ ít ngàn năm trong vòng, tại Nam Châu đại lục là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Khó trách vô cực môn sẽ tại trong tay người này trùng kiến, quả thật là ngàn vạn năm khó gặp kỳ tài ngút trời. Trừ Tiêu Phàm bên ngoài, làm người ta chú ý nhất tự nhiên là vô cực môn tân nhiệm đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt cùng đồng dạng đạt đến tại nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại thành thiên diệu tiên tử. Vị này ngày xưa thiên diệu cung chủ, bây giờ đã trở thành vô cực môn thiên diệu cung biệt viện thủ tọa trưởng lão. Vô cực môn thiên diệu cung biệt viện, danh tự này coi là thật lộ ra mới mẻ. Cũng không biết có bao nhiêu nam tu, đang âm thầm ao ước đấu kỵ tiêu chân nhân phong lưu thủ đoạn. Vô luận là Âu Dương Minh Nguyệt hay là thiên diệu tiên tử, đều đều là Nam Châu đại lục Đông Bắc bộ tu chân giới nổi tiếng nhất, nhất khó gặp đại mỹ nữ. Đã từng có không ít nam tu bởi vì muốn nhìn một lần cho thỏa mà gặp vận rủi lớn, cho dù ai cũng không nghĩ đến. Cái này hai đại mỹ nữ, một ngày kia sẽ cùng một chỗ quy về tiêu thị trong môn, trung hầu một chồng. Khánh Điển chỉ có Âu Dương Minh Nguyệt cùng Thiên Diệu Tiên Tử có mặt, cơ khinh Sa, Trần Dương đều lưu tại Thánh Linh Nguyên Địa, hai người bế quan đều đến quan trọng trước mắt, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không để các nàng đánh gãy tu luyện tiến trình tới tham gia khánh điển. Bất quá tăng thêm làm đến nơi đến trốn bách hùng bang mấy nguyên anh trưởng lão cùng Ngô Hà cùng hai tên nguyên anh tu sĩ, lần này tại khánh điển bên trên lộ diện cũng có 7-8 tên nguyên anh tu sĩ, cùng hạo thiên tông thái thượng tông dạng này siêu cấp đại tông môn tự nhiên không có chút nào khả năng so sánh, nhưng cân nhắc đến vô cực môn là vừa mới bắt đầu nặng dựng sơn môn, liền có 7-8 tên nguyên anh trưởng lão gia nhập liên minh, đã rất không tệ. Đơn thuần chiến lược mạnh nhất, có Âu Dương Minh Nguyệt, Tiêu Phàm, Thiên Diệu Tiên Tử ba người tỏa chấn, trên thực tế đã không thua tại siêu cấp đại tông. Khánh điển phía trên, một cái khác làm cho người chú mục tiêu điểm. Thì là cao cứ tại xem lễ trên ghế một hàng kia như nhân. Phía trước nhất hàng thứ nhất, đồng loạt ngồi ngay thẳng bảy tên ngộ linh kỳ lão tổ. Hạo Thiên Tông Tông chủ Âu Dương Minh Hạo, Thái Thượng Tông Tông chủ Phương Thánh Nhân, Thái Cực Môn trưởng giáo Trần Trường Khánh. Hoàng Tuyền Thần Điện chi chủ Hoàng Tuyền Trân Quân, bốn vị này là đã sớm nghe đồn, Đem sẽ có ghế khánh điển, coi như nằm trong dự liệu. Ngoài ra, Trần Vũ Môn Môn chủ Trần Vũ Thần Quân, Nguyên Linh Giáo Đại Giáo Tôn, cùng một tên áo đen áo bảo đen, toàn thân hắc vụ quấn ngộ linh lão tổ, cũng xuất hiện tại xem lễ trên ghế. Phương Bắc chiến sự căng thẳng, Nguyên Linh Giáo Tôn cùng Trần Vũ Thần Quân thế mà lại đến đây xem lễ gây nên chúc, tự nhiên hoàn toàn ra khỏi mọi người dự kiến. Nhất là Trần Vũ Thần Quân, cho tới nay rất ít bên ngoài ở giữa lộ diện, chỉ nói bế quan thanh tu thậm chí ngay cả hắn phải chăng đã đặt chân ngộ linh kỳ, đều không người biết được. Lần này giao diện đại chiến, đều rất ít gặp đến thân ảnh của hắn. Một trận có truyền ngôn nói, đương đại chân vũ thần quân kỳ thật sớm đã vẫn lạc, chỉ là sợ ảnh hưởng sĩ khí, chân vũ môn cao tầng lúc này mới giữ kín không nói ra. Không nghĩ tới lại tại vô cực môn trung hương đại điển bên trên hiện thân, đồng thời thình lình có hiểu linh kỳ tu vi, làm người ta giật mình không phải tiểu. Có một ít người biết chuyện liền âm thầm phỏng đoán, cái này chỉ sợ là cho Âu Dương Minh Nguyệt cùng Hảo Thiên Tông, Thái Thượng Tông cùng Thái Cực Môn mặt mũi. Bây giờ Nguyên Linh Giáo, Trần Vũ Môn, Huyền Âm Giáo ba đại siêu cấp tông môn tạo thành lâm thời đồng minh, tại phương Bắc tạo thành phòng tuyến, liều chết chống cự thất dạ giới đại quân, kịch chiến trải qua nhiều năm, tam giáo thực lực đều rất là suy yếu, những năm gần đây càng là nhiều lần triệt thoái phía sau chẳng những chân vũ môn huyền âm giáo địa bàn đã hoàn toàn chìm đắm vào địch thủ ngay cả nguyên linh giáo quản lý địa bàn cũng đã có hơn phân nửa luân hãm phương bắc phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm những năm này cái khác đại tông môn cố nhiên cũng không ngừng hướng phương bắc phái ra viện binh thế nhưng là mạnh nhất thực lực khẳng định là muốn bảo lưu lại đến chân vũ thần quân nguyên linh giáo tôn cái này là muốn cùng Hảo thiên tông thái thượng tông thái cực môn hoàng tuyền thần điện những này chính mà nói siêu cấp đại tông giữ gìn mối quan hệ hy vọng quan trọng trước mắt đều có thể đồng tâm hiệp lực giúp đỡ một thanh nếu không được cũng có thể để bọn hắn sau khi đại bại còn có cái dung thân chỗ về phần vị kia toàn thân hắc vụ quấn quỷ khí âm trầm áo bảo đen tu sĩ địa vị lớn hơn vậy mà là danh xưng ma đạo thứ nhất tông cửu âm quốc đại quốc sư ma đạo thứ nhất tông trực tiếp lấy nước làm tên cửu âm quốc ngay tại nam châu đại lục bắc bộ ngã về tây khu vực miễn cưỡng tính được là tại tây phía bắc đại lục diện tích cực kỳ rộng lớn nhân khẩu đông đảo luận quốc gia quy mô không tại đại triệu quốc phía dưới toàn bộ cửu âm quốc từ tu sĩ đến phàm nhân vô không thờ phụng cửu âm giáo từ trước đến nay chính là Nam Châu Đại Lục Ma Đạo Thứ Nhất Tông, cũng là chính Ma Đại Chiến thời điểm, vô cực môn chính yếu nhất đối thủ. Lại cũng không nghĩ ra, vô cực môn nắng dựng sơn môn đại điển, cửu âm quốc vậy mà lại phái người đến xem lễ, mà lại đến thế mà là đại quốc sư. Cửu âm quốc đại quốc sư, kỳ thực liền tương đương với những tông môn khác thủ tịch đại trưởng lão. Mà cửu âm giáo tôn thì là cửu âm quốc bàn tay giáo. Có lẽ là thiên đạo theo điểm nguyên cớ, vô cực môn xuống dốc cái này hơn nghìn năm đến, chính là cửu âm quốc phi tốc phát triển lớn mạnh ngàn năm, nguyên bản đã là ma đạo thứ nhất tông cửu âm quốc, thực lực tăng vọt, cùng cái khác ma đạo siêu cấp tông môn chi ở giữa tranh lệch, càng kéo càng xa, xa xa dẫn trước, một kỵ tuyệt trần. Nghe nói cửu âm giáo tôn cùng cửu âm đại quốc sư đều đều tại nhiều năm trước đã tiến giai ngộ linh kỳ, một môn bên trong, xuất hiện hai vị ngộ linh kỳ tu sĩ, cái này tại Nam Châu Đại Lục, chính là cực kỳ hiếm thấy tình hình. Chỉ có tại vô cực môn cực kỳ cường thịnh niên đại, mới có thể xuất hiện loại tình huống này đương nhiên vô cực môn cường thịnh nhất thời điểm càng thêm nghịch thiên thậm chí còn từng có cùng một thời gian đồng thời xuất hiện ba tên ngộ linh kỳ tu sĩ nghịch thiên tri tình bất quá trước sau tranh lệch cũng có hơn một ngàn năm đời trước tổ sư đã đặt chân ngộ linh hậu kỳ chuẩn bị phi thăng huyền linh thượng giới hậu đại cao nhân mới vừa vặn đột phá giảng buộc tiến giai ngộ linh cho nên ba tên ngộ linh kỳ lão tổ cùng tồn tại thời gian rất ngắn không lâu sau đó tiền bối tổ sư liền phi thăng lên giới mà đi Cửu âm đại quốc sư bỗng nhiên tại thiên tôn lĩnh hiện thân, lập tức dẫn tới mọi người nhao nhao suy đoán, trong âm thầm không biết nghị luận qua bao nhiêu lần, nó thụ chú ý trình độ. Thậm chí không tại vô cực đại điển phía dưới, chỉ bất quá cuối cùng cũng không có nghị ra cái kết quả gì tới. Trừ cái đó ra, cái khác không ít tông môn đều phái tới đại biểu gây nên chúc. Bình thường mà nói, xếp hạng tại chính mà hai đạo mười lớn bên trong tông môn siêu cấp đại tông, phái tới đại biểu, đều đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tại xem lễ tịch hàng thứ hai cùng hàng thứ ba, ngồi tràn đầy. Đã không biết có bao nhiêu năm, chưa từng thấy qua nhiều như vậy nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tụ tập cùng một chỗ. Trên cơ bản, chính đạo 10 đại tông môn đều phái tới đại biểu, mà đạo 10 đại tông môn thì có 6 nhà phái đại biểu tới. Xem như mặt mũi cho phải 10 phần, nếu như tại lúc khác, có lẽ lại còn không náo nhiệt như vậy, tại cái này đại chiến thời điểm, vì đoàn kết nhất trí. Đối kháng thất dạ giới ma quân, chính ma hai đạo ngược lại trở nên đồng tâm hiệp lực, về phần đại triệu quốc tông môn, cơ hồ mỗi một nhà đều có người cùng hội. Đây là cái thái độ vấn đề, lần này không phái người tới tham gia khánh điển, ngày sau vô cực môn thật lần nữa cường thịnh. Bọn hắn còn dùng tại đại triệu quốc hỗn A, khánh điển tiến hành phải 10 điểm thuận lợi, tại cực kỳ long trọng nghi thức sau khi hoàn thành. Các phái đại biểu nhau nhau hướng tiêu trưởng giáo dân lên hạ lễ, đều đều là kỳ chân dị bảo, ganh đua sắc đẹp. Hạo Thiên Tông Tông chủ Âu Dương Minh Hảo càng là trước mặt mọi người tuyên bố, Hạo Thiên Tông đem cùng vô cực môn kết vì huynh đệ chi minh. Cùng tiến vào chung lui, lập tức gây nên trận trận kinh hô, mặc dù mọi người đều biết, Âu Dương Minh Nguyệt là Âu Dương Minh Hạo muội muội, huynh muội chí thân, nghĩ đến Âu Dương Minh Hạo chính là xem ở mức này, mới miễn cưỡng cho chút thể diện, tới tham gia cái này khánh điển, nhưng ở sâu trong nội tâm, đối Âu Dương Minh Nguyệt thoát ly Hạo Thiên Tông, đưa về vô cực môn, hay là đầy cõi lòng phẫn uất. Có thể không phiền muộn sao? tiêu phàm cái này hỗn đản nếu không chặn ngang một gậy che tiến đến hạo thiên tông chẳng phải là có hai vị ngộ linh kỳ tu sĩ như vậy không giải quyết được nhiều năm chính đạo thứ nhất tông tên tuổi lập tức liền có định luận hạo thiên tông tiền đồ như gấm ai ngờ âu dương minh hạo bỗng nhiên phát đồng hồ dạng này tuyên bố cái này cũng không thể đơn thuần nói là xem ở âu dương minh nguyệt trên mặt mũi đây là một cái chiến lược tính động tác xem ra tại giao diện đại chiến uy hiếp phía dưới ngay cả hạo thiên tông dạng này siêu cấp tông môn đều cảm nhận được lửa xém lông mày cảm giác nguy cơ. Mặc dù vô cực môn dưới mắt thực lực còn rất yếu, xa xa không đuổi kịp cái khác siêu cấp tông môn, nhưng mà cùng cái khác siêu cấp tông môn tỷ như Thái Thượng Tông, Thái Cực Môn kết minh lại không phải đơn giản như vậy. Không nói những cái khác, tại ai chủ đạo vấn đề này, sẽ rất khó đạt thành nhất trí, làm không tốt liền sẽ tranh cãi ngất trời. Âu Dương Minh Hạo cùng Âu Dương Minh Nguyệt là huynh muội chi thân, vô cực môn thực lực không kịp hảo thiên tông, một khi kết minh ai chủ ai tớ liếc qua thấy ngay căn bản là không cần đến tranh luận mà lại đã không cách nào ngăn cản vô cực môn lần nữa quật khởi như vậy nhanh chóng kết minh không thể nghi ngờ liền là rất lựa chọn tốt đối âu dương minh hạo động tác này phương thánh nhân trần trường khánh cùng hoàng tuyền chân quân bọn người thần sắc trên mặt đều rất thản nhiên tựa hồ sớm liền nằm trong dự liệu chân vũ thần quân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc mà nguyên linh giáo tôn thì là sắc mặt thoảng qua trầm xuống hiển nhiên có chút ý không ngờ được ngồi ở bên cạnh hắn cửu âm đại quốc sư thấy không rõ lắm mặt mũi chân thật của hắn lại có thể cảm ứng được trên người hắn lượn lờ hắc vụ một trận rất nhỏ run run tự nhiên cũng là cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn nguyên linh giáo tôn bờ môi khinh động tựa hồ tại hướng ai truyền âm nói chuyện cửu âm đại quốc sư bên tai vang lên nguyên linh giáo tôn thanh âm nhàn nhạt, nhạt thế nào đại quốc sư đối này có chút ngoài ý muốn đại quốc sư nhẹ hừ một tiếng từ tốn nói có cái gì ngoài ý muốn bọn hắn vốn là huynh muội trí thân người một nhà không nói hai nhà lời nói trước kia còn tưởng rằng vô cực môn thật ra kỳ tài ngút trời hiện tại xem ra bất quá là âu dương minh hảo hùng tâm bừng bừng mà thôi tính đến âu dương minh nguyệt hảo thiên tông liền có hai tên ngộ linh kỳ tu sĩ lập tức trở thành chính nói trong tông môn trói mắt nhất một phái ẩn ẩn có cùng cửu âm quốc địa vị ngang nhau chi ý cũng khó trách đại quốc sư đối này rất không ưa coi như nói đến khách khí chưa hề nói âu dương minh hảo dã tâm bừng bừng đại giáo tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa. Ngày ở giữa khánh điển, đồ cái náo nhiệt, buổi chiều tụ hội mới là trọng điểm. Cái này tụ hội là nguyên linh giáo tôn thân miệng nói ra, trần vũ thần quân, cửu âm quốc sư đều tán thành. Phương Thánh Nhân, Trần Trường Khánh cùng Âu Dương Minh Hảo cũng không có phản đối. Giao diện đại chiến đánh tới cái dạng này, bọn hắn những người mạnh nhất này cũng xác thực nên hảo hảo tụ họp một chút, triển khai cuộc họp, thương lượng một chút. Trước đây mặc dù cũng có liên hệ, nhưng đa số thời điểm thu thập không đủ nhiều người như vậy. Thừa cơ hội này, vừa vặn mở hội nghị liên tịch. Thập đại chính đạo tông môn đến đầy đủ, thập đại ma tông đến 6 cái, cái này hội nghị liên tịch kỳ thật đã rất quyền uy. Mặc dù nói, trừ bọn hắn tám vị Ngộ Linh Kỳ lão tổ có thể toàn quyền đại biểu chính mình sở tại tông môn, cái khác tám vị làm đại biểu đến đây gây nên trúc hậu kỳ đại tu sĩ cũng không thể hoàn toàn làm chủ, nhưng cũng là tại riêng phần mình tông môn có tương đương thân phận địa vị đại nhân vật chỉ cần trong buổi họp làm hứa hẹn, luôn có thể có tác dụng. Thập đại chính đạo tông môn cùng thập đại ma tông, cũng không phải là mỗi một nhà đều có mộ linh kỳ tu sĩ tỏa chấn. Nói đến, lần này giao diện đại chiến, bộc phát thời cơ, đối Nam Châu đại lục đến nói, cũng không tính đặc biệt bất lợi. Bởi vì tại khoảng thời gian này, Nam Châu đại lục mạnh nhất chính ma đạo tông môn, đa số đều ra hiểu linh kỳ tu sĩ, thực lực rất mạnh. Bằng không mà nói, Nguyên Linh giáo, Chân Vũ môn cùng Huyền Âm giáo ba nhà liên hợp cũng chưa chắc có thể chịu nổi lâu như vậy, đem chiến trường chính gắt gao đính tại Bắc Địa, khiến chiến hỏa không hướng Nam bên cạnh lan tràn. Nguyên linh giáo tôn, chân vũ thần quân hai vị ngộ linh kỳ lão tổ, lên trụ cột vướng vàng tác dụng. Huyền âm giáo tại thập đại trong ma tông, xếp hạng dựa vào sau, thực lực tương đối yếu kém, đương đại cũng vô ngộ linh kỳ lão tổ tỏa chấn. Đương nhiên, ngộ linh kỳ tu sĩ cũng không phải là siêu cấp đại tông môn độc quyền, một chút so sánh tiểu nhân bên trong cùng tông môn thậm chí là tán tu thế trong nhà, cũng thỉnh thoảng có mộ linh kỳ tu sĩ xuất hiện. Siêu cấp tông môn cố nhiên chiếm hữu càng nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng tu chân giới cũng còn giảng cứu cái cơ duyên và vận khí, thiên phú càng là cực quan trọng. So sánh tiểu nhân tông môn thậm chí tán tu thế gia, đơn độc cùng siêu cấp tông môn tương đối, tự nhiên đều là kém xa tít tắp. Nhưng mà nếu bàn về thực lực tổng hợp, tuyệt đối là bên trong môn phái nhỏ cùng tán tu thế gia phải cường đại hơn nhiều. Tất cả bên trong môn phái nhỏ cùng tán tu thế gia cộng lại, nhân số bên trên vượt xa siêu cấp đại tông môn. Cho nên tại bên trong môn phái nhỏ cùng tán tu thế trong nhà xuất hiện ngộ linh kỳ tu sĩ, cũng không coi là bao nhiêu không hợp thói thường, chỉ là tỷ lệ thấp hơn nhiều. Nguyên linh giáo tôn lần này không để ý chiến sự tiền tuyến say xưa, cùng chân vũ thần quân đồng thời đuổi tới Đô Lương Thành tới tham gia khánh điển, chỉ sợ bản ý chính là muốn triệu tập cái hội nghị này. Thuận tiện nhìn một chút vị này đột nhiên liền quật khởi tiêu bàn tay giáo. Đến cùng có gì khó lường bản sự, là có hay không như gian ngoài truyền ngôn như thế, có có thể trở thành vô cực thiên tôn thứ hai. Gặp một lần phía dưới, cũng là xác thực siêu quần bạt tụy, chỉ bất quá muốn cùng vô cực thiên tôn sánh vai. Kia tối thiểu nhất cũng muốn chờ hắn đặt chân ngộ linh kỳ lại nói. Cái này tụ hội, vẫn chưa tại vô cực điện cử hành. Mặc dù nói, tám vị ngộ linh kỳ lão tổ đích thân tới, nhưng vô cực điện thực tế quá lớn. Mà lại là vô cực môn cử hành đại điển chỗ, tại vô cực điện họp. Không tốt sắp xếp số ghế, cho nên tụ hội đỉnh tại vô cực điện đông điện thờ phụ cử hành. Đây vốn là cử hành đại điển lúc nhân vật trọng yếu nghỉ ngơi chỗ, bố trí được tương đối tùy ý, cũng làm cho tụ hội bầu không khí không đến mức như vậy ngưng trọng nghiêm nghị. Tám vị ngộ linh kỳ lão tổ cùng 20 dư vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, bao quanh làm thành một cái vòng tròn lớn ngồi xuống, không phân chia chủ, cũng không phân chủ tớ. Trừ kia tám tên đại biểu cho siêu cấp đại tông môn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ngoài ra còn có hơn 10 vị tông môn chi chủ tham dự hội nghị tỷ như tiễn môn chủ bọn người, đã tại Đô Lương Thành khai tông lập phái, bản thân lại có đại tu sĩ tu vi, mặt mũi này, luôn luôn muốn cho. Ngoài ra chính là cái khác siêu cấp tông môn một số nhân vật trọng yếu. Giống theo Âu Dương Minh Hạo cùng một chỗ tham dự hội nghị Hạo Thiên Tông Thiếu Tông Chủ, theo Phương Thánh Nhân cùng một chỗ tham dự hội nghị Thái Thượng Tông Thiếu Tông Chủ trừ cử bọn người, đó cũng là nhất định phải mời. An bài như thế số ghế, là xuất từ tiêu phàm đề nghị. Tránh khỏi trong bất chi bất giác, liền đắc tội người những này một phái chi tôn, tông môn lão tổ, ngày bình thường nhưng có nhiều kiêu ngạo. Đối vô cực môn cái này an bài, đại đa số người đều tương đối hài lòng. Vào chỗ về sau, tiêu phàm đứng dậy, làm cái tứ phương vái chào lần nữa cảm tạ chư vị tông chủ trưởng lão, ở xa tới cổ động, vô cực môn nặng dựng sơn môn, gánh nặng đường xa, hy vọng sau này có thể cùng các đại tông môn bắt tay hợp tác, đồng mưu phát triển đại kế. Tiêu chân nhân khách khí, vô cực môn năm đó uy chấn thiên hạ, chấp đại triều quốc tu chân giới chi người cầm đầu, chúng ta tới làm chúc, chính là đương nhiên tiêu phàm vừa dứt lời, nguyên linh giáo tôn liền mỉm cười mở miệng. Nhìn thật kỹ, vị này danh chấn bác địa đại giáo tôn, thân mặc áo bào trắng, đầu đầy tóc quan, hồng quang đầy mặt, nhìn qua chính là một vị tinh lực rồi rào nam tử trung niên, cùng trong truyền thuyết tâm ngoan thủ lạt, có chút khác biệt. Tiêu phàm liền hướng hắn ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, bất kể nói thế nào, nguyên linh giáo tôn có thể tự mình đến đây, mặt mũi này cho phải 10 phần. Nguyên linh giáo tôn mỉm cười gật đầu đáp lễ, thân sắc lập tức trở nên trở nên nặng nề, lời nói xoay chuyển, nói. Chỉ là, thời nay không giống ngày xưa, thất giả giới ma quân hung tàn, đã tại Bắc Địa Tứ ngược nhiều năm, ngàn tỷ đồng đạo thâm thụ nó khổ, lại không biết tiêu trưởng giáo cùng Âu Dương Đại trưởng Lão, đối này có gì cao kiến. Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt có chút ngưng lại, trong mắt phượng, tinh sáng lóng lánh, nhưng không có lên tiếng. Tại dạng này trường hợp, nàng mặc dù tu vi tại tiêu phàm phía trên, nhưng vẫn là lễ nhượng lấy tiêu phàm vị này nhất môn chi chủ phía trước. Tiêu phàm thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, đối kháng ma quân, chính là ta Nam Châu đại lục tu sĩ chỗ chức trách. Phô cực môn không dám hậu nhân tiêu chân nhân thống khoái nguyên linh giáo tôn vẩy một cái ngón tay cái, khen. Không dối gạt chư vị nói, đồng mỗ cùng chân vũ môn bối đạo hiếu, huyền âm giáo nhạc đạo hiếu hôm nay đến đây đô lương thành, một là chúc mừng, hai là cầu viện. Bắc địa chiến sự, đã rằng có lâu mấy chục năm, thảm liệt trình độ, không cần đồng mỗ nhiều lời. Trần Vũ Môn, huyền âm bắc cực cung cùng ta nguyên linh giáo, tổn thất nặng nề. Môn hạ đệ tử, người chết trận số lượng hàng trăm ngàn. Bắc địa cái khác bên trong môn phái nhỏ, tử thương càng nặng. Lời nói thật cùng chư vị nói, bắc địa tiềm lực, đã sắp hao hết. Lại không có lực chi viện, chúng ta sớm muộn ngăn cản không nổi, toàn bộ bắc địa đều sẽ chìm đắm vào địch thủ mặc dù là tại tố khổ, đại giáo tôn ngữ khí lại là gióng giạc, thậm chí còn có chút tức giận. Không hề nghi ngờ, đây là đang rất mịt mờ chỉ trích những tông môn khác, ngồi nhìn không cứu. Chư vị nên biết, giao diện đại chiến, cũng không phải cái kia một môn cái kia một phái sự tình, là toàn bộ Nam Châu đại lục đại sự. Thất dạ giới ngay tại toàn diện tiến công, sợ là chúng ta Nam Châu đại lục bất kỳ ngóc ngách nào, cũng sẽ không là tịnh thổ lời này cũng không phải nói chuyện giật gân. Trừ Bắc Địa, Nam Châu đại lục rất nhiều nơi đều đã giấy lên chiến hỏa, chiến sự kịch liệt, thậm chí không tại Bắc dưới mặt đất. Chỉ bất quá Bắc Địa chi chiến, sớm nhất bộc phát, tiếp tục thời gian dài nhất, chiến tranh quy mô lớn nhất, tử thương nặng nhất, cho nên một trận trở thành giao diện đại chiến đại danh từ. Vô lượng Thọ Phúc, một tiếng già nuôi đạo hiệu vang lên, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về Thái Cực môn trưởng giáo Trần Chân Nhân nhìn lại. Trần Trường Khánh trong tay phất trần lắc một cái, đánh cái chắp tay, chậm rãi nói: "Đồng đạo hữu nói có lý, giao diện đại chiến, xác thực không phải một môn một phái sự tình, cần phải ta Nam Châu đại lục tu chân đồng đạo." lục lực đồng tâm, toàn lực ứng phó. Hôm nay đã may mắn gặp dịp, liền nên hảo hảo nghị một cái chương trình. Đối kháng ma quân, ta thái cực môn nguyện xuất toàn lực thái cực môn tại chính nói trong tông môn, cũng là có tiếng phái chủ chiến, xưa nay không cùng tà ma ngoại đạo làm bất luận cái gì thỏa hiệp. Nhiều lần chính ma chi chiến, thái cực môn đều đều là tinh nhuệ ra hết, một mực đánh tới cuối cùng. Giao diện đại chiến bộc phát đến nay, thái cực môn đã liên tiếp ba lần hướng bắc phái ra quá quy mô viện quân, đồng thời có không dưới 10 tên nguyên anh trưởng lão tại Bắc Địa chiến tử. Hắn như thế tỏ thái độ, ngay tại mọi người trong dự liệu. Đại giáo tôn, Trần Vũ thần quân cùng Huyền Âm giáo đại trưởng lão Nhạc Ninh, liền đồng loạt hướng Trần Trường Khánh có chút cúi đầu, ngỏ ý cảm ơn. Đánh là khẳng định phải đánh, nhưng đánh như thế nào, lại cần phải thật tốt thương lượng một chút Âu Dương Minh Hạo lập tức mở miệng nói ra. Hắn vừa mới chữa trị bệnh trầm kha, thể nội dị trùng chí dương chân khí rốt cuộc tán đi đại bộ phận phân, tiền bối tổ sự oán niệm cũng dần dần làm hao mòn, chính là hăng hái thời điểm, rất nghĩ hoạt động một chút gân cốt. Nguyên linh giáo tôn nói, lấy Âu Dương đạo hữu chỉ ý, nên làm như thế nào đấu pháp? Âu Dương Minh Hạo nói, hay là như dĩ vãng như thế, các môn các phái tập hợp nhân thủ, hướng bắc phái ra viện binh, cùng ma quân rằng co, loại này đấu pháp, nói thực ra, ta là không tán thành. Đã chúng ta đều đã ở đây, kia muốn đánh liền đánh cái hung ác. Không muốn luôn luôn tiểu đà tiểu nháo, kia không có ý gì lời nói này phải khí quyển, ngược lại là có chút phù hợp hắn một đời tông sư thân phận. Nguyên linh giáo tôn con mắt xưa quang, liền hướng cửu âm đại quốc sư bên kia liếc một chút. Cửu âm quốc sư nói Âu Dương Minh Hảo giã tâm bừng bừng, quả nhiên. Bất quá, đối với Âu Dương Minh Hảo đề nghị này, đại giáo tôn lại cảm thấy rất hứng thú. Thân là tôn sư một giáo, ngộ linh kỳ lão tổ, thân phận địa vị không chút nào tại Âu Dương Minh Hảo phía dưới, hắn nhưng cũng không phải cái gỏ bó theo khuôn phép người, nhiều năm như vậy, một mực bị thất giả giới đại quân đè lên đánh, trong đầu nghẹn khẩu khí kia, liền đừng đề cập. Nếu có thể giống Âu Dương Minh Hạo lời nói, đánh cái hung ác, xác thực hả giận. Nguyện nghe cao kiến cao kiến chưa nói tới, chiến tranh chi đạo, đơn giản chính là hai điểm, nó một là địch nhân đánh như thế nào, hai thì là chính chúng ta đánh như thế nào. Phía Bắc mà nói, qua nhiều năm như vậy, đều là thất giả giới chủ công, chúng ta chủ thủ. Cho nên thất giả giới ma quân, dưới mắt ngạo khí cực kỳ, kiêu ngạo khinh địch chính là tất nhiên. Địch nhân như vậy, rất dễ dàng mắc lừa. Chỉ cần chúng ta hơi một yếu thế, bọn hắn lập tức liền sẽ quy một tiến công. Bố một cái túi trận, để bọn hắn chui vào, chúng ta đóng cửa đánh chó. Một lần tiêu diệt chủ lực của bọn họ, coi như không thể lập tức đem bọn hắn đuổi xuống biển đi, cũng muốn đem bọn hắn đánh về đến bờ biển Âu Dương Minh Hạo nói, không có chút nào trì trệ, rõ ràng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Đủ thấy trong lòng hắn, đã sớm tại chuẩn bị việc này cho nên một trận chiến này thắng bại mấu chốt, không ở chỗ ma quân, mà tại tại chính chúng ta. Chính chúng ta có thể triệu tập bao nhiêu nhân mã, lại có thể điều động bao nhiêu ma quân tiến vào miệng của chúng ta đại trận, mới là nơi chỗ hiểm. Cho nên chúng ta cần phải thật tốt mưu đồ một phen. Túi trận ngược lại là có một cái, có sẵn, chẳng qua là ma quân túi trận cửu âm đại quốc sư bỗng nhiên mở miệng nói ra, thanh âm quạnh quẽ. Tại Nam Châu Đại Lục, nhất quán đem cửu âm quốc chia làm ma đạo tà tu, chính ma đại chiến thời điểm, cũng đem cửu âm quốc đại quân xưng là ma quân, nhưng dưới mắt lại ai cũng chưa từng uốn nắn đại quốc sư môn từ. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua, đại quốc sư hẳn là nói là Bắc Ninh bán đảo. Không đợi những người khác mở miệng, đại giáo tôn liền hỏi ngược lại, sắc mặt nghiêm túc. Đúng vậy đại quốc sư trầm giọng đáp, trước đó vài ngày, bản giáo nhận được tin tức, thất giả giới đại quân đã triệt để chặt đứt Bắc Ninh bán đảo cùng đại lục liên hệ, chính đang tập trung đại quân, chuẩn bị triệt để dọn sạch Bắc Ninh bán đảo, đem nơi đó xem như ma quân đại bản doanh cùng trạm trung chuyển kia làm sao có thể bắc ninh bán đảo không phải có bạch vân thành chủ tự mình trấn thủ a à. làm sao lại bị ma quân chặt đứt liên hệ lúc này liền có người lên tiếng kinh hô trên thực tế mọi người tại chỗ cơ hồ đều có nghi vấn như vậy bởi vì bạch vân thành chủ uy danh cực thịnh cái gọi là bắc ninh bán đảo là bắc minh biển cả thứ hơn phân nửa đảo chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn nếu là đặt tại thất dạ giới cơ hồ tương đương với một khối cỡ nhỏ đại lục Bắc Ninh bán đảo diện tích, không dưới đại tề nước, nhân khẩu số lượng cũng cùng đại tề nước đại ninh quốc cùng Nam Châu đại lục một cùng một đại quốc tương đương. Ở trên đảo Tu chân Văn Minh cực kỳ hưng thịnh, tông môn đông đảo, Bạch Vân Thành chính là ở trên đảo đệ nhất đại tông môn, tại ma đạo 10 lớn trong tông môn liệt tên, trong thành đệ tử hơn triệu, nguyên anh trưởng lão có mấy chục nhân chi nhiều. Bởi vì Bắc Ninh bán đảo vị trí địa lý hết sức đặc thù, cơ bản tương đương với một mảnh độc lập với hải ngoại cỡ nhỏ đại lục, Bạch Vân Thành cùng ở trên đảo những tông môn khác, Cơ hồ là tự thành hệ thống, rất ít cùng ngoại giới vãng lai. Bạch Vân Thành truyền thừa công pháp, vừa chính vừa tà, bọn hắn giáo quy giáo nghĩa, phong cách hành sự, đồng dạng vừa chính vừa tà, dần già, liền bị quy về tà đạo Tông Môn. Trên thực tế, Nam Châu Đại Lục nhiều lần chính ma chi chiến, Bắc Ninh bán đảo đa số thời điểm đều là bảo trì trung lập, chỉ cần người khác không đi công kích bọn hắn, bọn hắn cũng tuyệt không lung tung công kích người khác. Dạng này một mảnh cô treo hải ngoại Đại Lục, bởi vì thừa thãi các loại cao giai động vật biển vật liệu nhiều năm qua ngược lại phát triển thành chủ yếu động vật biển vật liệu giao dịch căn cứ thương nghiệp cực kỳ hưng thịnh chỉ bất quá bởi vì bán đảo chỗ vắng vẻ cùng đại lục ở giữa cách xa nhau thực tế quá xa lúc này mới hạn chế trên bán đảo thương nghiệp phát triển thêm một bước không có có thể trở thành bắc địa hưng thịnh nhất phường thị bất quá lần này giao diện đại chiến bởi vì vị trí địa lý quan hệ bắc ninh bán đảo cũng là đứng mũi chịu sao trở thành thất dạ giới ma quân mục tiêu công kích chủ yếu nhưng bán đảo địa hình, từ trước là dễ thủ khó công. Mặc dù nói, người tu chân có thể ngự khí phi hành, có thể không nhìn bán đảo địa hình tính đặc thù, nhưng qua nhiều năm như vậy, Bạch Vân Thành cùng trên đảo các đại tông môn để bảo đảm an toàn của mình, bảo đảm mình trung lập thân phận, đã sớm đem Bắc Ninh bán đảo kinh doanh phải vững như thành đồng. Tại bán đảo bốn phía bày ra cấm chế dày đặc, mà quân ngay từ đầu công kích, lập tức liền triệu tập trọng binh tiến hành phòng ngự. Trên thực tế, từ biển rộng minh mông chỗ sâu hướng bắc thả bán đảo mặt phía bắc thậm chí đông bắc phương hướng tây bắc tiến công, rất rõ ràng không lớn thích hợp. Cần đi qua đường dài phi hành, hao phí rất nhiều chân nguyên pháp lực. Mà quân coi giữ thì có thể dĩ giật đãi lao, mạnh yếu chi thế, không phải thường minh hiền. Thất dạ giới lĩnh quân đại năng, ai đều không phải người ngu. Cứ như vậy, Bắc Ninh bán đảo quân coi giữ, kỳ thật chỉ cần phòng thủ phía nam một cái phương hướng là được. Nội tuyến tác chiến, điều động binh lực luôn luôn so ngoại tuyến tiến công ma quân muốn thuận tiện mau lẹ được nhiều, lấy chút ít binh lực, liền có thể đứng vững đại lượng ma quân. Đây cũng là kịch chiến nhiều năm, Bắc Ninh bán đảo vẫn luôn vững như bản thạch nguyên nhân. Mà tiến vào bán đảo duy nhất trên lục địa thông đạo, thì từ Bạch Vân Thành chủ tự mình chấn thủ. Cùng cái khác siêu cấp tông môn tông chủ đồng dạng, Bạch Vân Thành chủ cũng là nhân vật truyền kỳ, tại tu chân giới uy vọng cực cao. Cho nên cửu âm đại quốc sư bỗng nhiên nói tới Bắc Ninh bán đảo đã bị ma quân công phá, mới sẽ khiến mọi người tại đây chấn kinh. Có truyền ngôn nói, Lâu đạo hữu đã vẫn là cửu âm đại quốc sư trầm giọng nói. a à, mọi người không khỏi giật nảy cả mình, hai mặt nhìn nhau. Cửu âm đại quốc sư nâng lên lâu đạo hiếu, tự nhiên chỉ là Bạch Vân Thành hiện đảm nhiệm thành chủ, danh xưng Bắc bá thiên lâu thành chủ lâu võ. Đại quốc sư, tin tức này, nhưng từng từng chiếm được chứng thực. Trần Trường Khánh cẩn thận mà hỏi thăm, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Mọi người cũng đều 10 điểm lo lắng. Cửu âm đại quốc sư lắc đầu, nói, mặc dù còn không có đạt được sau cùng xác nhận, nhưng có 89 phần 10 là thật. Nghe nói thất giả giới triệu tập đại quân, từ ngộ linh kỳ đồng đạo tự mình thống lĩnh, cưỡng ép công phá Bạch Vân thành phòng ngự, đem bán đảo cùng đại lục liên hệ, hoàn toàn chặt đứt. Đại giáo tôn, thần quân, hơn một năm nay đến, mà quân vẫn chưa đối các người quy mô tiến công, thế nhưng là có. Nguyên linh giáo tôn sau mi nhíu chặt, nhẹ gật đầu. Trần Vũ thần quân nói, đại quốc sư chi ý, là ma quân tướng chủ công phương hướng chuyển hướng bắc ninh bán đảo hiện tại xem ra đây cơ hồ là giải thích duy nhất đại quốc sư khẽ vuốt cằm thế nhưng là lâu đạo hiếu mặc dù chưa đặt chân ngộ linh kỳ nhiều năm trước kia liền đã ở vào nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong lúc nào cũng có thể tiến vào một bước này mà lại bạch vân thành lấy luyện thể thuật cường hoành văn danh thiên hạ lâu đạo hiếu nếu như cưỡng ép kích phát thượng cổ thánh linh huyết mạch nháy mắt chiến lực không tại ta cùng phía dưới lại có thể nào tùy tiện vẫn lạc hoàng tuyền chân quân lông mày vặn thành một cái chữ xuyên mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc nam châu đại lục nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ năm đó chính là lấy âu dương minh nguyệt cùng lâu võ nổi danh nhất âu dương minh nguyệt danh xưng đại tu sĩ thứ nhất nhưng nếu luận luyện thể thuật mạnh mẽ cũng tuyệt đối là lâu thành chủ xếp ở vị trí thứ nhất bạch vân thành thế thay thành chủ đều họ lâu lâu ra có thượng cổ thánh linh võng tượng huyết mạch võng giống trong biển kỳ thú cùng thiên long quỳ thủy kỳ lân toàn nghe cùng đại danh đỉnh đỉnh trong nước thánh linh nổi danh trong truyền thuyết, nhục thân cường hoành đến cực điểm, lực lớn vô cùng. Chém giết gần người, dù coi như là thiên long kỳ lân toàn nghe các loại, đều muốn né tránh ba phân. Thánh linh huyết mạch hậu duệ tại Nam Châu Đại Lục không tính quá mức hiếm thấy, trải qua nhiều năm như vậy lưu truyền, đa số thánh linh huyết mạch đều đã trở nên rất đạm bạc, nhưng bạch phân thành lâu ra, lại tựa hồ như có đặc thù nào đó công pháp, có thể rất mạnh mẽ đem thể nội thánh linh huyết mạch kích phát ra đến, một chút xíu cải biến thể chất của mình, để cho mình gân cốt huyết mạch trở nên càng lúc càng cường hãn. Có thể trở thành lâu ra hạch tâm thành viên, thậm chí leo lên thành chủ bảo tọa người, nhất định là thể nội thánh linh huyết mạch đặc biệt nồng đậm. Cho nên mấy chục ngàn năm đến, lâu ra mặc dù rất ít xuất hiện qua ngộ linh kỳ tu sĩ, lại ổn thỏa bạch phân thành chủ chi vị, cùng cái khác siêu cấp tông môn địa vị ngang nhau, không rơi vào thế hạ phong, tại Bắc Ninh bán đảo càng là một nhà độc đại, xương tôn xương tổ. Từ lâu võ bác bá thiên ngoại hiệu liền có thể nhìn ra được, người này tại Bắc Ninh bán đảo huy danh chi rất. Chẳng lẽ là ngộ linh kỳ lão tổ thân tự xuất thủ rồi? Một tên hậu kỳ đại tu sĩ hỏi, lâu võ dạng này cơ hồ tại đại tu sĩ bên trong vô địch tồn tại, vậy mà vẫn lạc, vậy chỉ có thể là ngộ linh kỳ lão tổ kiệt tác. Thế nhưng là giao diện đại chiến mở ra đến nay, mặc dù chiến cuộc hừng hực khí thế, cũng rất ít nghe nói qua ngộ linh kỳ lão tổ thân tự xuất thủ. Vô luận là thất dạ giới hay là Nam Châu Đại Lục, ngộ linh kỳ lão tổ tựa hồ cũng đạt thành ăn ý nào đó không phải đến vạn bất đắc dĩ tuyệt không thân tự xuất thủ cái này không chỉ là tự trọng thân phận cũng là một loại sách lược làm dưới cùng giao diện cuối cùng đầu chiến lực, ngộ linh kỳ lão tổ sẽ không dễ dàng bên trên tuyến đầu cũng nên đánh tới sau cùng giai đoạn quyết chiến những ngày thiết bị đầu cuối chiến lược mới có thể một quyết thắng thua không có khả năng quá sớm tiêu hao hết đòn sát thủ luôn luôn áp đáy hòm vì một cái bắc ninh bán đảo thất dạ giới ngộ linh lão tổ vì sao bỗng nhiên phá lệ. Không phải cửu âm đại quốc sư quả quyết lắc đầu, chúng ta đạt được tin tức nói, xuất thủ đối phó lâu đạo hiếu, là cùng giai tu sĩ dựa đa số thắng. Lập tức liền có người hỏi, cũng không phải, cửu âm đại quốc sư vẫn như cũ lắc đầu, ngữ khí hay là rất khẳng định. Nghe nói là một đôi một, một tên nguyên anh hậu kỳ thất giả giới đại ma tôn, trước mặt mọi người hướng lâu đạo hữu khiêu chiến, lâu đạo hữu nghênh chiến, hai người quyết đấu, cuối cùng là kia thất giả giới ma nhân thắng, lâu đạo hữu bại, hơn nữa còn chưa thể trốn được tính mệnh, bị kia đại ma tôn tại chỗ đánh chết. Nói đến đây, đại quốc sư ngữ khí rốt cuộc thoảng qua hiện ra một tia trần chờ Hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy việc này quả thực kỳ quặc. Một đám tham dự hội nghị hậu kỳ đại tu sĩ, không khỏi đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Quả thật như thế, tên này thất dạ giới đại ma tôn, nên là gì chờ nghịch thiên. Âu Dương Minh Nguyệt Tiến giai ngộ linh kỳ, lâu võ mới có lẽ đã tính được là Nam Châu đại lục đại tu sĩ thứ nhất. Vị này quan trọng trước mắt, có thể phát huy ra không dưới ngộ linh kỳ lão tổ chiến lực thứ nhất đại tu sĩ, vậy mà tại một đôi một trong quyết đấu, bị thất giả giới ma nhân tại chỗ đánh chết, quả thực khiến người khó có thể tin. Cái này đại ma tôn hung hãn đến thế, nếu là bọn họ gặp, lại nên làm như thế nào? Bắc Ninh bán đảo cứ như vậy thất thủ rồi. Âu Dương Minh Hạo hỏi, cửu âm đại quốc sư nhẹ gật đầu, nói, ừm, um, lâu đạo hữu vừa chết, Bắc Ninh bán đảo đồng đạo lập tức rắn mất đầu, lúc ấy liền bị ma quân công phá phòng tuyến dưới mắt chiến hỏa đã lan tràn đến trong đảo quân coi giữ riêng phần mình theo hiểm tự thủ làm sao cùng liều chết chi chiến như không có ngoại viện toàn cảnh luân hãm là chuyện sớm hay muộn Âu Dương Minh Hạo nói Đại quốc sư chi ý là muốn ta cùng xuất binh Bắc Ninh bán đảo đem tiến vào đảo ma quân diệt cùng lúc chính là ý này cửu âm Đại quốc sư nói Bắc Ninh bán đảo là trời sinh túi trận ma quân là khách quân tại trong đảo không có căn cơ chỉ cần quân ta có thể chặt đứt ma quân đường lui, tiến vào trong đảo ma đại quân người, lập tức liền sẽ trở thành cá trong chậu, không khó một cỗ toàn diệt. Đồng thời còn có thể vì trong đảo đồng đạo giải vây, chính là nhất cử lưỡng tiện thượng sách. Bằng không mà nói, cùng Bắc Ninh bán đảo toàn bộ luân hãm, chẳng những trong đảo hàng trăm triệu sinh linh phải gặp đồ thán, ma quân từ nay về sau liền đạt được một cái cực kỳ vững chắc hậu phương lớn, tiến vào có thể công lui có thể thủ, đại cục tại ta, liền sẽ càng phát bất lợi mọi người liền tương hỗ đối mặt, không ít người liên tiếp gật đầu, cảm thấy đại quốc sư lời ấy, rất là có lý. Đại quốc sư lời ấy, cố nhiên hữu lý, đồng mỗ lại có khác biệt ý kiến nguyên linh giáo tôn bỗng nhiên nói. Mọi người lại đồng loạt nhìn qua. Thất dạ giới đại quân đem chủ lực điều đi Bắc Ninh bán đảo, bây giờ chúng ta chính diện nhất định phi thường chống rỗng. Đây là một cơ hội, nguyên linh giáo tôn nói, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ hơi có chút hưng phấn. Mấy người cũng đi theo trong mắt tỏa ánh sáng. Cho tới nay, đều là thất giả giới chủ công, Nam Châu đại lục chủ thủ. Lúc mới bắt đầu nhất, ba nhà liên minh cũng không phải là không có phản công qua, nhưng mỗi lần phản công, đều tại nghiêm chỉnh huấn luyện thất giả giới đại quân trước mặt đâm đến đầu rơi máu chảy, vứt xuống rất nhiều tính mệnh, chật vật lui trở về. Chạm qua mấy lần đinh cứng về sau, ba nhà liên minh dứt khoát tuyệt phản công suy nghĩ, cố thủ chờ cứu viện. Cho nên lần này thất giả giới đại quân bí mật điều động, rút mất đại lượng chủ lực tiến về vây công Bắc Ninh bán đảo, ba nhà liên minh lại mộng nhiên không biết. Nghe đại quốc sư thông báo tình huống, mới hồi phục tinh thần lại. Chúng ta nếu như đánh chúng ưu thế binh lực, nhất cử đánh tan chính diện chi địch, Bắc Ninh bán đảo phương hướng quân địch, nhất định chống đỡ không nổi, sẽ nhanh chóng hồi viên, chúng ta lại dĩ giật đãi lao, nửa đường mà kích chi, nhưng cạnh toàn công nguyên linh giáo tôn càng nói càng là hưng phấn. Đại giáo tôn lời ấy, quả thật là, tại hạ lại có chút đang lo lắng, thất dạ giới ma quân, vì sao lại bỗng nhiên cải biến chủ công phương hướng bắc ninh bán đảo cố nhiên trọng yếu lại còn không đáng phải bốc lên lớn như vậy phong hiểm một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ngắt lời nói người này cũng là đại biểu cho một cái siêu cấp tông môn mà tới thất dạ giới ma quân đem chủ lực dành thời gian tiến về công kích bắc ninh bán đảo chẳng lẽ liền không sợ bị đầu hang ổ bắc ninh bán đảo rất trọng yếu nhưng vô luận đối hai phe địch ta đến nói bắc ninh bán đảo được mất đều không đủ lấy ảnh hưởng toàn cục sĩ khí cửu âm đại quốc sư lạnh lùng nói phu chiến, dũng khí. Nếu như chúng ta mắt thấy Bắc Ninh bán đảo toàn diện luân hãm mà không cứu, chẳng những thất dạ giới ma quân sẽ có được một cái vững chắc nhất hậu phương lớn. Đối với chúng ta Nam Châu đại lục sĩ khí, càng là một cái hủy diệt tính đả kích giao diện đại chiến mở ra mấy chục năm. Bắc Minh đại địa mất đi đại lượng quốc gia, tổng diện tích ở xa Bắc Ninh trên bán đảo, tử thương nhân khẩu cũng ở xa Bắc Ninh bán đảo tổng nhân khẩu số phía trên. Nhưng đối sĩ khí ảnh hưởng, lại kém xa Bắc Ninh bán đảo toàn tuyến luân hãm khổng lồ như vậy. Bởi vì Bắc Ninh bán đảo là một cái tương đối độc lập khu vực, toàn tuyến luân hãm, bị người bao sủi cảo. Đó là chân chính trên ý nghĩa toàn quân bị diệt, mà huyền âm giáo, chân vũ môn cứ việc ngay cả bị đánh bại, liên lão tổ đều mất đi, nhưng cũng không có thành hệ thống bị tiêu diệt. Bắc địa đa số tông môn, cũng không có bị triệt để diệt tộc, mặc dù tổn thất nặng nề, lại còn bảo lưu lấy mấy phân nguyên khí. Tương lai có cơ hội đông sơn tái khởi, cùng Bắc Ninh bán đảo toàn quân bị diệt, không phải một cái ý tứ lẻ tẻ tử thương 10.000 người, kém xa một lần tính tử thương 1.000 người tới như vậy rung động. Từ nay về sau, chỉ sợ cũng không người chịu thủ vững chờ cứu viện, chỉ cần tình hình có chút bất lợi. Lập tức co cẳng liền chạy, cuộc chiến này khỏi phải tiếp tục đánh xuống, chúng ta liền đã thua cửu âm đại quốc sư ngữ khí băng lãnh. Mọi người không khỏi im lặng, cửu âm đại quốc sư nói như vậy, không thể nói không có đạo lý. Nguyên linh giáo tôn lại rất không cao hứng nói, đại quốc sư lời ấy, không khỏi quá vì cửu âm quốc đánh quên đi thôi. Những năm này, ba nhà chúng ta trả ra đại giới, cũng không tiểu mọi người đều biết nguyên linh giáo tôn nói như vậy là có ý gì. Cửu âm quốc ngay tại Nam Châu Đại Lục Tây Bắc Bộ. Cùng Bắc Ninh bán đảo tại một đầu cuộn chỉ phía trên, trước đây có Bắc Ninh bán đảo kiềm chế lấy thất dạ giới đại quân, mà nhân vẫn luôn đằng không ra chủ lực hướng cửu âm quốc phương hướng tiến công, nhiều nhất chỉ phái đi ra tiểu cỗ ma quân quấy rối một chút. Khai chiến nhiều năm như vậy, cửu âm quốc chưa từng bị chiến hỏa tác động đến. Bây giờ Bắc Ninh bán đảo một khi toàn tuyến luân hãm, tại Bắc Ninh bán đảo đến cửu âm quốc ở giữa, cũng không có cái gì thực lực đặc biệt cường đại tông môn, mà quân một khi quy mô tiến công, trên cơ bản sẽ không gặp phải cái gì ra dáng chống cự, đại quân sẽ một mực giết tới cửu âm quốc, cửu âm quốc lập tức liền lại biến thành đại chiến tuyến đầu. Cho nên toàn lực cứu viện Bắc Ninh bán đảo, chẳng khác nào là tại giúp cửu âm quốc chính mình. Chỉ cần Bắc Ninh bán đảo không luân hãm, cái này kiềm chế ngay tại, Ma quân liền từ đầu đến cuối khó mà hất ra Bắc Ninh bán đảo trực tiếp xuôi nam. Có chút quân sự thường thức thống binh người, ai cũng không dám đem cường đại như vậy một chi lực lượng lưu ở sau lưng của mình, đem cái mông lộ ra đến cho người ta đá. Bắc Ninh bán đảo an toàn, Cửu Âm quốc liền có thể treo trên cao miễn chiến bài. Cửu Âm đại quốc sư chậm rãi nói, "Giáo tôn như thế tướng trách, bần đạo lại không thể tiếp nhận." Giáo tôn đây chẳng qua là phỏng đoán chi từ, chính diện ma quân chủ lực là có hay không toàn bộ rút đi, ai cũng không thể xác định. Nhưng mà Bắc Ninh bán đảo không cứu, hậu quả sướng nghiêm trọng, liền khỏi phải bần đạo lắm mồm đi. Mà lại, một khi không có Bắc Ninh bán đảo kiềm chế, xin thứ cho bần đạo nói thẳng, ngày sau các người ba nhà liên minh có phải là còn có thể thủ được trước mắt cương thổ, cũng rất khó nói tương phản, nếu như chúng ta có thể đem xâm nhập Bắc Ninh bán đảo ma quân một cỗ toàn diệt, đối ma quân sĩ khi chính là một cái hủy diệt tính đả kích. Đến lúc đó chúng ta lại tập kết đại quân, quy mô phản công, nói không chừng có thể nhất cử đem ma quân đều chạy về thất dạ giới đi chân vũ thần quân ngắt lời nói. Đã như vậy, cử âm quốc sao không trực tiếp xuất binh cứu viện. Chẳng phải là so với chúng ta đều thuận tiện được nhiều. Cửu âm đại quốc sư nói, cửu âm quốc là khẳng định sẽ xuất binh, bần đạo này đến, liền là muốn cùng các vị đạo hữu thương nghị, tận khả năng tập kết mạnh hơn binh lực, hảo hảo đánh một cái xinh đẹp trận tiêu diệt làm đi. Nguyên linh giáo ủng hộ chưa mở miệng, một thanh âm bỗng nhiên rất đột ngột vang lên, hào khí vượt mây. Mọi người đồng loạt trông đi qua, lại là ngồi tại Thái Thượng Tông Tông Chủ Phương Thánh bên người thân trừ cửu, Thái Thượng Tông Thiếu Tông Chủ. Trừ Thiếu Chủ bây giờ thình lình cũng đã là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cứ việc cùng hạo thiên tông thiếu chủ đồng giạc, là vừa vặn tiến giai chưa lâu, mới hoàn thành giai đoạn thứ nhất cảnh giới vững chắc, nhưng đại tu sĩ khí độ nghiễm nhiên, đầy ngập hào khí. Nguyên bản như vào ngày thường, Thái Thượng Tông cũng sẽ không như vậy vội vã dục tốc bất đạt, đối với mấy cái này danh môn đại phái hạch tâm đệ tử mà nói, nền vững chắc cơ sở ngược lại so nhanh chóng sách cảnh giới cao càng trọng yếu hơn. Nhưng dưới mắt lại là phi thường thời điểm, Phương Thánh Nhân hiển nhiên không nguyện ý nhìn thấy người thừa kế của mình tại giao diện đại chiến thời điểm, cảnh giới quá thấp. Nguyên linh giáo tôn sầm mặt lại, liếc Phương Thánh Nhân một chút, thần thái có chút bất mãn. Trong mắt hắn, trừ cửu vị này hậu kỳ đại tu sĩ, kia là chính cống hàng tiểu bối. Nhất là có Phương Thánh Nhân tại, lúc nào đến phiên cái này hậu sinh vãn bối mở miệng rồi. Thật là không có quy củ, ai ngờ phương thánh nhân lại chỉ mỉm cười, mảy may đều không có muốn trách cứ trừ cửu y tứ. Tiêu phàm cười cười, nói, trừ thiếu chủ chi ngôn, tại hạ hoàn toàn đồng ý. Mặc dù nói, theo đại giáo tôn chi ý, chính diện đánh tan ma quân khả năng rất lớn, thế nhưng, mắt thấy Bắc ninh bán đảo toàn cảnh luân hãm mà không cứu, vô luận như thế nào đều sẽ trong lòng bất an. Nếu như xuất binh Bắc ninh bán đảo, tại hạ cùng với vô cực môn đệ tử, nguyện làm tiền phong. Ngữ khí 10 điểm bình tĩnh, không có chút nào rõng giạc chỉ ý, tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Vô cực môn lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình ý chí, biểu lộ không bỏ sót. Mà lại, đã trừ cửu đều nói như vậy, tiêu phàm là hắn bản thân, cái mặt này nhất định phải cho cửu ca chống lên tới. Đây là khỏi cần nói, trừ cửu liền hướng tiêu phàm cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên. Vô lượng thọ phúc, Tiêu trưởng giáo chi ngôn, rất được thánh nhân nhân tha thứ chi đạo. Xuất binh Bắc Ninh bán đảo, Thái Cực môn nguyện kèm ở ký đuôi Trần Trường Khánh lắc một cái phất trần, trầm giọng nói. Thái Cực trưởng giáo cái này một tỏ thái độ, nguyên bản muốn mở miệng nói chuyện người, nhao nhao ngậm miệng lại. Vô Luận trừ cửu hay là Tiêu Phàm, tại cái hội nghị này bên trên, phân lượng còn còn thiếu rất nhiều, nhưng Trần Trường Khánh kiên quyết khác biệt, hắn đã nói như vậy, những người khác lại mở miệng, liền thật phải thật tốt cân nhắc một chút nguyên linh giáo tôn cả giận nói chân nhân chẳng lẽ bắc ninh bán đảo quan trọng ta ba nhà liên minh cũng không cần gấp a à? trần trường khánh hướng hắn khe vuốt cằm chậm rãi nói đại giáo tôn chớ giận đã âu dương tông chủ đề nghị muốn cùng ma quân đại chiến một trận vậy lần này liền hảo hảo đánh một trận đem chúng ta ra sản đều lấy ra toàn để lên đi sinh tử thắng bại tại trận chiến này trước đem bắc ninh bán đảo ma quân tiêu diệt lại thừa thắng xông lên đem Bắc Địa Ma quân đuổi xuống biển đi, lão đạo nói chuyện không chậm không nhanh, lại nghe được mọi người kinh tâm động phách. Đây là dự định một trận chiến định càn khôn a." À. Âu Dương Minh Hạo nói. Chân nhân nói rất có lý, chỉ cần trước đem Bắc Ninh bán đảo Ma quân tiêu diệt, Ma quân đại bại chi dư, quân tâm bất ổn, sĩ khí sụp đổ, quân ta thừa thắng sông lên, càng có thể đại hoạch toàn thắng. Đến lúc đó, ba nhà liên minh gặp phải áp lực, tự nhiên là không có Hoàng Tuyển chân quân nói. Ta nhìn cứ như vậy định mọi người các suất toàn lực, trước cứu Bạch phân Thành, cái khác áp sau lại nói Nguyên Linh giáo tôn còn cần nói, ngồi ở bên cạnh hắn chân Vũ Thần Quân liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Lần này bọn hắn song song trước tới tham gia vô cực môn khánh điển, non nửa là cho Âu Dương Minh Nguyệt mặt mũi, hơn phân nửa là vì cầu viện mà tới. Bây giờ Thái Cực môn, Hạo Thiên tông, Thái Thượng tông, Vô Cực môn, Hoàng Tuyền thần điện thậm chí Cửu Âm quốc đều đã trước sau tỏ thái độ muốn làm một vố lớn, cái này liền rất tốt. Mặc dù trước cứu Bắc Ninh bán đảo, cùng bọn hắn trước kia thiết tưởng có chỗ khác nhau, nhưng tổng so tất cả mọi người sống chết mặc bay còn mạnh hơn nhiều. Lại nói, nếu thật là triệt để tiêu diệt xâm lấn Bắc Ninh bán đảo ma quân, đối với làm dịu ba nhà liên minh chính diện áp lực, tác dụng cũng không thể khinh thường. Nói không chừng ngược lại so trực tiếp hướng chính diện chi địch phát động cường công hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Lúc này lại tranh luận tiếp, không thể nghi ngờ liền muốn đem Âu Dương Minh Hạo, Phương Thánh Nhân, Trần Trường Khánh, cử âm đại quốc sư những này cường nhân đều đắc tội, thực tế là không có lời. Nguyên linh giáo tôn khẽ giật mình, lập tức cũng hiểu được, ngạnh sinh sinh đem lời đến khóe miệng ngữ nuốt trở vào, bất quá sắc mặt tự nhiên liền không như vậy đẹp mắt. Ở đây mấy vị ngộ linh kỳ lão tổ, lần lượt tỏ thái độ, đại biểu những tông môn khác tham dự hội nghị hậu kỳ đại tu sĩ, liền ai cũng không tốt lại nói cái gì ý kiến phản đối, mọi người nhao nhao tỏ thái độ, nguyện kèm ở ký đuôi, cùng ma quân liều chết một trận chiến. Lần này đại chiến, gia vị tiền bối đều muốn đích thân xuất thủ a à. một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đột nhiên hỏi hỏi được hết sức cẩn thận nhưng cũng xen lẫn từng tia từng tia hưng phấn chi ý không nói những cái khác nơi này chính là tập trung tám tên ngộ linh kỳ lão tổ nếu là một cùng ra tay người nào có thể làm mấy vị ngộ linh kỳ tu sĩ lại là hai mặt nhìn nhau chốc lát cửu âm đại quốc sư nói chư vị yên tâm thất giả giới ngộ linh tu sĩ chúng ta sẽ coi chừng nói cho cùng còn là sẽ không dễ dàng xuất thủ nhưng chỉ cần thất dạ giới ngộ linh kỳ tu sĩ cũng không xuất thủ, đang ngồi mọi người, liền không có gì đáng lo lắng. Bắc Minh biển cả, thương khung chi đỉnh, mấy đạo nhân ảnh tính tính huyền phù ở trên không trung, quan sát dưới chân. Từ xa nhìn lại, Bắc Minh đại địa uốn lượn đường ven biển, như cùng một cái uốn lượn cự long, không thể nhìn thấy phần cuối. Một đầu kéo dài đường nhỏ, từ đường ven biển bên kia kéo dài mà đi, xâm nhập biển cả chỗ sâu, cùng một tòa cự đại hòn đảo núi liền cùng một chỗ, đó chính là Bắc Ninh bán đảo, cùng Bắc Minh biển cả khắp nơi gió tuyết đầy trời tình hình khác biệt, Bắc Ninh bán đảo khí hậu ấm áp, bốn mùa như mùa xuân, phồn hoa như gấm. Tại khí hậu khổ hàn Bắc Minh chi địa, bỗng nhiên xuất hiện dạng này một mảnh hoa đoàn cẩm tú đại địa, tự nhiên là bởi vì địa mạch linh khí chi công. Bắc Ninh trên bán đảo, khắp nơi có thể thấy được địa nhiệt suối nước nóng. Cứ việc bán đảo không trung cương phong tứ ngược, kỳ hàn bước người, ở trên đảo lại 10 điểm ấm áp, người ở đông đúc, bất quá giờ phút này ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, lại chỉ thấy ở trên đảo khói lửa đầy đất, khắp nơi đều tại xảy ra ác chiến, những cái kia mất đi bảo hộ phàm nhân, càng là thành quần kết đội, mơ xít ben tại con đường, ký đồ tránh thoát tử vong chi kiếp, lại không biết nơi nào mới là tịnh thổ. Thỉnh thoảng sẽ có đê dai ma thú bám đuôi đuổi theo, đem rơi tại phía sau cả người lẫn vật thôn vệ chống không. Tiếng kêu rên kinh thiên động địa, chúng ta lao xuống đi, giết hắn cái hoa rơi nước chảy một cái thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Phụt một tiếng, một ngụm hàn lóng lánh lợi kiếm ra khỏi vỏ, ở giữa không trung không ngừng rung động, linh khí bức người. Nhìn kỹ chủ nhân của nó, lại là một vị mắt ngọc mày ngài đại mỹ nữ, dáng người mạnh mẽ, dáng vẻ thướt tha mềm mại, chỉ là giờ phút này lại nổi giận đùng đùng, mắt phượng mang sát, bộ ngực cao vút gấp rút chập trùng, rõ ràng bị chọc giận. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, vị này nhìn qua rất dễ dàng bị chọc giận mỹ nữ, vậy mà không phải phổ thông tu sĩ, mà là một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trên thân lộ gia linh áp mạnh mảy may không ở bên người mấy vị nam tu sĩ phía dưới thậm chí so sánh với trong đó một hai người còn hơn tuyết tiên tử an tâm chớ vội lúc này chúng ta muốn giết cái hung ác không tiểu đà tiểu nháo đứng ở bên cạnh hắn một tên ngân bào nam tử trẻ tuổi bận biểu tức mở miệng khuyên bảo tên này ngân bào nam tử trường thân ngọc lập trên mặt góc cạnh rõ ràng tuấn lãng phi phàm khóe miệng luôn luôn treo phảng phất ý bất cần đời lại không phải trừ cửu là ai Đứng tại trừ cửu bên người bạch bào nam tử, thì là tiêu phàm, đối thuyết tiên tử phẫn nộ thoáng như làm như không thấy, chỉ là bình tĩnh tiếp cận dưới chân. Đáy mắt lục mang lấp lánh, song nghi nhíu chặt, khẽ lắc đầu, nói. Hướng không đi xuống, tại đảo này trên không, chỉ ít cũng có ba tầng cấm chế, một tầng so một tầng lợi hại, muốn sông đi vào, không hề dễ dàng mấy người khác liền khẽ vuốt cằm. Biểu thị đối tiêu phàm lời nói có chút tán đồng, bọn hắn một chuyến này, hết thảy sáu người, đều không ngoại lệ, sáu người đều đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Tên kia đứng tại trừ cửu bên người đại mỹ nữ, tên là Trần Tuyết Băng, chính là thái cực môn trưởng giáo chân nhân Trần Trường Khánh cháu gái ruột. Vị này tuyết tiên tử, tướng mạo cực đẹp, dáng người ngạo nhân, tu vi cũng là kỳ cao, lại vẫn cứ tính như liệt hỏa, ghét ác như cừu, trong mắt dung không được một hạt hạt cát, hành tẩu giang hồ, gặp chuyện bất bình, nhất định sẽ rút đao tương trợ. Mắt thấy ma nhân ma thú tùy ý ức hiếp thôn vệ phàm nhân, lập tức liền kích động tuyết tiên tử hiệp nghĩa tình hoài, nhịn không được liền muốn cầm kiếm mà ra, đem những này ma nhân ma thú giết sạch. Loại tính cách này, cùng thái cực truyền thừa thực tế là không hợp nhau. Hết lần này tới lần khác vị này tuyết tiên tử, lại là thái cực môn thế hệ trẻ tuổi bên trong tu vi cao nhất, tài năng xuất chúng nhất người, cũng là thái cực môn đời sau trưởng giáo tiếng hô cao nhất người thừa kế. Lần này xuất binh Bắc Ninh bán đảo, thái cực môn thống lĩnh chính là vị này ghét ác như cừu, tính như liệt hỏa tuyết tiên tử đứng tại tiêu phàm khác một bên, đây là hạo thiên tông thiếu tông chủ, Âu Dương Minh hạo chi tử, Âu Dương Thiên, bị tiêu phàm diệt sát Âu Dương Uy, là hắn đường huynh đệ. Hạo thiên tông mấy chục ngàn đại quân, từ hắn thống soái Hai người khác, một nhân thân mặc áo bảo lục, mãn kiểm cầu nghiêm hình thái uy mãnh chính là hoàng tuyền thần điện thiếu chủ, một người khác thì một bộ áo bảo đen, toàn thân hắc vụ quấn, quỷ khí âm trầm, không hề nghi ngờ, là cửu âm quốc cao thủ, nghe nói là đương đại cửu âm đại giáo tôn đệ tử đích truyền, cũng là đời sau cửu âm đại giáo tôn mạnh nhất hữu lực người cạnh tranh. Sáu tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đại biểu cho chính ma hai đạo mạnh nhất mấy cái siêu cấp tông môn. Tại vô cực môn trung hưng đại điển về sau triệu khai lần kia hội nghị bí mật, trải qua trải qua tranh luận, trải qua thương thảo, rốt cuộc đem đại kế quyết định xuống. Tham dự hội nghị hai mươi mấy nhà tông môn, nhất trí đồng ý, đều ra đại binh, hướng ma quân phát động tiến công. Lần này, hiệu suất rất cao, các tông môn tu sĩ đại quân liên tục không ngừng hướng cửu âm quốc tập kết. Một cái là bởi vì cửu âm quốc khoảng cách Bắc Ninh bán đảo gần nhất, tại cửu âm quốc tập kết về sau, hướng Bắc Thả bán đảo phát động tiến công nhất là thuận tiện mau lẹ. Hai cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, ở chỗ cửu âm quốc tạm thời còn chưa phát hiện ma nhân tung tích, đại quân hướng cửu âm quốc tập kết, có thể hữu hiệu tránh đi ma quân nhãn tuyến, đạt tới tập kích hiệu quả tốt nhất. Sự thật chứng minh, cái này một sách lược mặc dù đơn giản, lại 10 điểm có hiệu quả. Quân đội liên minh mấy ngày trước đó bỗng nhiên tại bờ biển xuất hiện, lập tức liền đánh ma quân trở tay không kịp, đem chấn thủ Bắc Ninh bán đảo ngoại vi ma quân đánh cho hoa rơi nước chảy, quét sạch sành xanh, thừa cơ hướng về phía trước mãnh cắm, một hơi đem ma quân từ đó chặt đứt, dựa theo lúc trước chuẩn bị như thế, rắn rắn chắc chắc đem Bắc Ninh bán đảo biến thành túi trận. Liên quân sĩ khí tăng vọt, tại bộ thống soái chỉ huy dưới, liên quân nhất cổ tác khí đối chú đóng ở tại Bắc Ninh bán đảo lối vào Bạch Vân thành phát động toàn tuyến tiến công. Bạch Vân thành vị trí địa lý hết sức đặc thù, liền kẹt tại Bắc Ninh bán đảo lối vào chỗ, đem con đường duy nhất bên trên tiến vào đảo thông đạo hoàn toàn chặt đứt. Làm Bắc Ninh bán đảo đô thành, Bạch Vân Thành đồng thời cũng ở vào Bắc Ninh bán đảo vòng phòng ngự tuyến đầu, hạch tâm nhất vị trí. Đây là Bắc Ninh bán đảo đặc hữu, cái khác bất kỳ quốc gia nào đều chưa từng xuất hiện tình hình như vậy thời thời khắc khắc, để đô thành ngăn tại tuyến đầu tiên hàng trước nhất. Chính là bởi vì có như thế một cái hùng quan chấn thủ, nhiều năm qua, Bắc Ninh bán đảo tránh ra thật xa nhiều lần chính ma đại chiến, kiệt lực duy trì trung lập. Mà Bạch Vân Thành cuối cùng cũng diễn biến thành một cái siêu cấp tông môn, lâu xa bởi vậy đặt vững bọn hắn tại Bạch Vân Thành, tại toàn bộ Bắc Ninh bán đảo địa vị trí cao vô thượng. Nhưng bây giờ, nguy nga cao ngất Bạch Vân Thành, lại đồng dạng thành liên quân tiến công trên đường lớn nhất chướng ngại. Liên quân lần thứ nhất tiến công, ngay tại quan dưới tường đâm đến đầu rơi máu chảy. Đây là một cái chân chính hùng quan, mà quân đánh hạ Bạch Vân Thành về sau, cũng không có đem nó triệt để phá hủy, mà là đem tòa này hùng quan biến thành mình siêu cấp chiến đấu thành lũy. Lần thứ nhất tiến công chiến, liên quân liền tổn thất nặng nề, thậm chí có nguyên anh tu sĩ vẫn lạc. Nguyên bản tại dạng này quy mô đại chiến bên trong, tổn thất là tất nhiên, thống binh thủ lĩnh đều có tâm lý chuẩn bị, chỉ cần có thể thuận lợi cầm xuống Bạch Vân Thành, mở ra thông hướng trong đảo thông đạo, một chút tổn thất cũng nhận xứng đáng. Nhưng là, tiếp xuống mấy lần tiến công, liên tục thất bại, liền để bộ thống soái sinh ra khác nhau tiêu phàm kiên quyết phản đối tiếp tục cường công, lấy huyết nhục chi khu, cường công dạng này một cái kiên cố bố trí phòng vệ cự thành, tuyệt đối là ngốc nhất đấu pháp, là hạ hạ sách, trí giả chỗ không lấy. Riêng là hộ thành đại trận, liền sẽ cho công thành phương tạo thành khó mà lường được to lớn sát thương. Hai mươi mấy nhà tông môn liên quân, vô cực môn xuất động binh lực có thể là ít nhất, nhưng xuất động cấp cao chiến lực lại không ít. Âu Dương Minh Nguyệt, Tiêu Phàm, Thiên Diệu Tiên Tử đều theo quân xuất trinh. Bỏ qua một bên Âu Dương Minh Nguyệt không nói, tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử đều đều là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại thành, là hậu kỳ đại tu sĩ bên trong sức chiến đấu mạnh nhất. Mà lại kế hạo thiên tông về sau, thái thượng tông cùng thái cực môn cũng tuyên bố cùng vô cực môn kết thành đồng minh. Vì vậy tiêu phàm tại bộ thống soái địa vị cũng không thấp. Đương nhiên, cũng chỉ thế thôi, bộ thống soái quyền chủ đạo, hay là một mực cầm giữ tại những cái kia siêu cấp tông môn nhân vật đại biểu trong tay. Tỷ như cửu âm thiếu quân, Hoàng Tuyền thiếu quân cùng trừ cửu, Trần Tuyết băng bọn người, quyền nói chuyện đều so tiêu phàm muốn nặng. Tu chân giới áp dụng chính là luật rừng, nghĩ muốn lấy được quyền chủ đạo, trừ phi vô cực môn thực lực vượt qua bọn hắn. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, nắm tay người nào lớn người đó định đoạt, bất quá tiêu phàm kiên quyết phản đối hay là có tác dụng, bộ thống soái quyết định tạm dừng cường công. Tiêu phàm lập tức tự mình xin đi giết giặc, thực địa trinh sát bạch vân thành tình hình. Yêu cầu này cũng nhận được phê chuẩn. Bất quá Tiêu Phàm cũng không nghĩ ra, lần này Trinh sát hành động, cuối cùng lại có 5 vị thiếu chủ cùng hắn đồng loạt xuất động. Rất hiển nhiên, những thiếu chủ này ở sâu trong nội tâm cũng đồng ý Tiêu Phàm đạo lý, như thế mù quáng cường công, thật không phải thượng sách. Chỉ là 5 vị thiếu chủ bồi tiếp hắn đồng loạt đến, thực tế là cho đủ mặt mũi. Lần này xuất binh Bắc Ninh bán đảo, không ít tông môn thiếu chủ tùy hành. Tiêu Phàm xem chừng, những tông môn kia thủ lĩnh, khả năng đều ở trong lòng nhận định lần này binh phát Bắc Ninh bán đảo chính là tất thắng chi chiến, để những người thừa kế này theo quân xuất trinh, mở mang kiến thức một chút cảnh tượng hoành tráng cũng là tốt. Dù sao cũng sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn, mà lại có quân công, ngày sau chính thức đăng vị, càng có thể phục chúng. Quan trọng chính là phá hủy hộ thành đại trận, Âu Dương Thiên Nhíu mày nói, mấy người khác đều khẽ gật đầu, Hoàng Tuyền Thiếu Quân đưa tay chỉ hướng trong thành một cái cự tháp, trầm giọng nói. Tòa kia cự tháp, hẳn là trận nhãn chỗ, tòa kia cự tháp, xây ở trong thành một chỗ bên trong trong hồ. Mặc dù chỉ là một chỗ trong thành nội hồ, nhưng cũng khói trên sông minh mông, mặt nước cực kỳ rộng lớn, xa trên địa cầu không ít lớn trên hồ. Tòa kia cự tháp, liền ở trong nước đột một từ mặt đất mọc lên, bay thẳng vân tiêu, nhìn qua 10 điểm đột ngột. Từ trong tháp thấu ra trận trận uy áp chi khí, dù coi như tại thương khung chi đỉnh, cũng có thể cảm thụ được. Không sai, nơi đó chính là trận nhãn Tiêu phàm thoảng qua gật đầu, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra cái này hoàng tuyển thiếu quân bên ngoài đồng hồ nhìn qua 10 điểm qua loa, nhưng cũng tinh thông trận pháp chi đạo, một chút liền tìm được hộ thành đại trận trận nhãn. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta có thể xuất kỳ bất ý đem tòa kia cự tháp hủy đi, toàn bộ hộ thành đại trận lập tức mất đi hiệu lực. Trần Tuyết Băng nói, trên lý luận là như thế này, nhưng trên thực tế, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy trừ cửu lắc đầu liên tục, nói. Vì cái gì, nó một, chúng ta căn bản liền đến không được nơi đó, hai, liền coi như chúng ta đến nơi đó, cũng chưa chắc liền có thể hủy đi tòa kia cự tháp. Nếu là hộ thành đại trận trận nhãn, phòng hộ chi lực, nhất định không thể coi thường. Sao có thể liền như vậy mà đơn giản bị người hủy đi rồi? Audio điện tử võ tấn bền Vậy chúng ta chuyến này, chẳng phải là phí công hồ rồi. Trần Tuyết băng hừ một tiếng, nói, trừ cử cười cười, không lên tiếng, nhìn ra được, trừ thiếu chủ đối vị này tuyết tiên tử tựa hồ hơi có chút để ý, thời thời khắc khắc đều đang chăm chú nhất cử nhất động của nàng. Thái thượng tông cùng thái cực môn ở giữa, quan hệ một mực rất tốt, thường có thông gia. Trừ thiếu chủ nếu như có thể cùng tuyết tiên tử kết thành song tu bạn nữ, tự nhiên là dệt hoa trên gấm chuyện tốt. Chướng ngại duy nhất, chính là trần tuyết băng thái cực môn trưởng giáo người thừa kế vị trí, nếu thật là thành tương lai thái thượng tông tông chủ phu nhân, sợ là không thể đảm nhiệm thái cực môn trưởng giáo. Cũng không thể bởi vì hai vị tông chủ là người một nhà, hai đại siêu cấp tông môn cũng sát nhập vì một nhà A. À. Bất quá Trần Tuyết Băng tựa hồ đối với này hào không mẫn cảm, mảy may cũng không có phát giác trừ cửu đối nàng chỗ đặc biệt. Tiêu phàm lại vẫn luôn tại tử quan sát kỹ, càn khôn đỉnh mơ hồ có chút dị thường, tựa hồ ở đây cảm ứng được một loại nào đó cực đặc thù không gian chi lực, bất quá cỗ này không gian chi lực, như có như không, ngay cả càn khôn đỉnh đều không thể tinh tế cảm ứng, một lúc bắt đầu, tiêu phàm cơ hồ tưởng rằng ảo giác của mình. Tiêu đạo hiếu, ý của ngươi như nào, một mực ẩn thân ở sương mù màu đen bên trong cửu âm thiếu chủ, mở miệng hỏi, thanh âm trầm thấp, biết bao phiêu miểu. Vị này cửu âm thiếu chủ, tựa hồ một mực đối tiêu phàm hơi chú ý. Tiêu phàm nhẹ nhàng nói, muốn đem số ít mấy người đưa đến kia cự tháp phụ cận, có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp tới ổ. Mấy người khác lập tức mừng rỡ, đồng loạt nhìn sang. Vận dụng không gian chi thuật, có thể đưa qua hoàng tuyển thiếu quân nói. Tiêu đạo hiếu, là vô thanh vô tức đưa qua, không thể kinh động trong thành quân coi giữ mặc dù bọn hắn 6 người đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng tại đại chiến như vậy bên trong cũng chỉ là giọt nước trong biển cả thôi. Nếu thật là kinh động trong thành quân coi giữ, chỉ sợ lập tức sẽ trở thành cá trong chậu, tại hộ thành đại trận bao phủ phía dưới, muốn toàn thân trở ra, độ khó rất lớn. Nhất là, ai cũng không biết, trong thành phải chăng có ngộ linh kỳ lão tổ tỏa chấn. Mặc dù nói, ngộ linh kỳ lão tổ sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng cũng không có tuyệt đối lệnh cấm, cấm chỉ bọn hắn xuất thủ, một khi phát hiện có người trộm vào trong thành, dự định hủy đi hộ thành đại trận trận nhãn, thật có mộ linh kỳ lão tổ tỏa trấn lời nói, nói không chừng sẽ lập tức tự thân xuất mã. Tiêu phàm gật gật đầu, nói, ta biết, có thể thử một lần đặt trước kia, hắn sẽ không nói lời như vậy, mặc dù tinh thông không gian chi thuật, có cản khôn đỉnh nơi tay. Tối đa cũng chính là ngay cả chính hắn ở bên trong, một hai người có thể lén qua, sáu người cùng một chỗ thần không biết quỷ không hay đưa vào thành bên trong, tới gần cự tháp đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn bên ngoài nhưng mà đoạn thời gian trước tại càn khôn đỉnh bên trong đối không gian chi đạo lĩnh ngộ để không gian của hắn thuật lớn tiến bộ lớn cao hơn một tầng lầu cứ việc còn không có lượng biến lại cũng không phải lúc trước có thể so sánh chuẩn bị thỏa đáng lời nói đem sáu người đưa đến tự tháp phụ cận hay là có bảy tám phần nắm chắc trần tuyết băng lập tức liền hưng phấn lên kêu lên vậy quá tốt chúng ta còn chờ cái gì vị này cô nãi nãi thật đúng là người nóng tính Âu Dương Thiên Nhíu mày nói, coi như tiêu đạo hữu có cái này năng lực, có thể đem chúng ta đều đưa đi vào, nhưng trận nhãn kia lại không phải nói hủy liền có thể hủy đi. Loại này siêu cấp đại trận trận nhãn, bản thân liền có cực kỳ cường đại lực phòng hộ, tung coi như chúng ta sáu người một cùng ra tay, cũng chưa chắc có thể có hiệu quả mọi người lại là sướng sờ, lại không người phản bác. Âu Dương Thiên cái lo lắng này rất có đạo lý, chúng ta không cần thanh trận nhãn hủy đi hoàng tuyển thiếu quân nói. Chúng ta chỉ cần nhiễu loạn nó là được, để cái này trận nhãn trong khoảng thời gian ngắn mất đi tác dụng, dù là chỉ có nửa canh giờ, vậy liền đầy đủ Âu Dương Thiên có chút lo Âu nói. Nửa canh giờ, sợ là không đủ a à, đủ, lúc này mở miệng chính là trừ cửu, đại trận mất đi hiệu lực nháy mắt, thành nội quân coi giữ nhất định sẽ loạn cả một đoàn. Lúc này toàn tuyến tiến công, có nửa canh giờ, đầy đủ xé mở thành phòng. Chúng ta tại binh lực thượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ cần đại quân một vào thành, thắng thua trận này đứng nghiêm vậy chúng ta phải sớm thông chi bọn hắn, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, bên này vừa được tay, bên kia lập tức công thành trần tuyết băng nói, một bộ không kịp chờ đợi, kích động thần sắc. Cái này dễ xử lý, chúng ta có thể phát nghìn dạm phù trừ cửu nói. Âu Dương Thiên nói, tốt, coi như nửa canh giờ đầy đủ, vậy chúng ta làm sao để trận nhãn mất đi hiệu lực nửa canh giờ. Vậy phải xem Diêm Đạo hữu Hoàng Tuyền Thiếu Quân nhìn về phía toàn thân hắc vụ quấn cửu âm thiếu chủ. Người nói là, cửu âm Huế Tinh. Âu Dương Thiên Thoát ra, trên mặt cực nhanh hiện lên một vòng cực kỳ kiêng kỵ thần sắc. Cửu âm Uế Tinh là ma đạo đại sát khí, nhất là am hiểu ô nhiễm các loại bảo vật, người chỉ cần dính vào một điểm, lập tức ra chóc thịt bong, hư thối thấy xương, ly hôn lửa tông mạnh nhất ly hỏa đạn nổi danh, mỗi người mỗi vẻ. Mặc dù nói, cơ hồ mỗi cái hơi lớn một chút ma đạo tông môn, đều hiểu được luyện chế cửu âm Huế Tinh, nhưng tự nhiên là lấy cửu âm quốc hạch tâm trưởng lão luyện chế ra đến cửu âm Huế Tinh, tinh khiết nhất, hiệu quả tốt nhất. Cửu âm thiếu quân thân là cửu âm quốc thiếu chủ, bản thân lại là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hắn luyện chế ra đến cửu âm huế tinh, hiệu quả chi tốt, kia là khỏi cần nói phải. Cũng khó trách Âu Dương Minh Nguyệt kiêng kỵ như vậy, phàm là tu sĩ chính đạo, liền không có không kiêng kỵ cửu âm huế tinh. Cửu âm thiếu quân nói, cửu âm huế tinh, tại hạ xác thực mang theo có, nhưng hứa đạo hữu xác định, cái này cửu âm huế tinh giao đấu mắt có thể có tác dụng. Nói dưới lại có chút trần chờ, hắn đối trận pháp chi đạo không phải rất quen thuộc. Cửu âm Huế tinh lớn uy lực, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, nhưng trước đó, nhưng lại chưa bao giờ dùng cửu âm Huế tinh tới đối phó qua siêu cấp pháp trận trận nhãn. Hoàng tuyền thiếu quân nói, mặc kệ là pháp trận hay là bảo vật, hoặc là sinh linh, trên lý luận đều là lấy linh khí đến trèo trống. Cửu âm Huế tinh có thể ô nhiễm thế gian hết thảy linh vật, chỉ muốn số lượng đầy đủ, đây cũng là có thể ô nhiễm trận nhãn, coi như pháp trận chi lực cường hoành, có thể chậm rãi đem cửu âm huế khí loại trừ ra ngoài, kia cũng cần một chút thời gian. Nửa canh giờ, ta đã coi như nó mạnh nhất, nếu có ba viên cửu âm huế tinh một cùng ra tay, ta đoán chừng, chỉ sợ một canh giờ đều có thể tranh thủ đến cửu âm thiếu chủ nhẹ nhàng hắc một tiếng. Ba viên cửu âm huế tinh, hoàng tuyền thiếu quân thật đúng là công phu sư tử ngoạm A, khi hắn cửu âm huế tinh là gió lớn thổi tới. Đã nhiều năm như vậy, hắn tổng cộng liền luyện chế ba viên cửu âm huế tinh. Một mực cất kỹ, không nỡ dùng. Bất quá cửu âm thiếu chủ cũng không nói gì thêm, chỉ cần thật có thể để hộ thành đại trận mất đi hiệu lực, coi như móc sạch vốn liếng cũng sẽ không tiếc. Đến hắn bây giờ thân phận địa vị, kia tầm mắt lòng dạ, từ cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Tương lai muốn xuất trưởng thứ nhất ma tông người, há có thể tầm nhìn hạn hẹp, huynh đệ, người cứ nói đi, trừ cửu nhìn về phía tiêu phàm, hắn nhưng là biết, tiêu phàm cũng là trận pháp đại sư, cái này hoàng tuyển thiếu quân nói lời, đến cùng có đáng tin cậy hay không, còn phải nghe tiêu phàm nói thế nào hắn chỉ tin tưởng tiêu phàm tiêu phàm xong nghi cao lại trầm ngâm thật lâu mới lên tiếng có ba viên cửu âm huế tinh đồng thời bạo liệt ngược lại là đầy đủ đem chọn cái cử tháp bao vây lại dựa vào pháp trận tự thân lực phòng ngự chỉ ít một canh giờ mới có thể đem huế khí loại trừ cái này trong vòng một canh giờ coi như hộ thành đại trận không hoàn toàn mất đi hiệu lực uy lực cũng sẽ trên phạm vi lớn suy yếu thừa cơ công thành là cơ hội tốt nhất tốt vậy liền làm đi trừ cửu tay phải nắm tay trùng điệp nện vào lòng bàn tay trái bên trong quát trên bản chất hắn cùng tuyết tiên tử thật đúng là cùng một loại hình tính cách tiêu phàm cười cười nói cũng là không vội tại nhất thời chúng ta về trước đi cẩn thận sau khi thương nghị mới quyết định kia cần gì phải lại vẽ vời thêm chuyện hiện tại trực tiếp giết đi vào chẳng phải là gọn gàng trừ cửu không khỏi khẽ giật mình rất nghi ngờ nói tiêu phàm mặc dù là quân tử khiêm tốn nhưng xưa nay đều không phải một cái không quả quyết người so với ai khác đều cầm được định chủ ý. Bởi vì cái gọi là binh quý thần tốc, càng sớm xuất thủ, càng có thể đánh địch nhân trở tay không kịp. Lúc này hướng trở về, thực tế không phải tiêu phàm tác phong. Tiêu phàm cười cười, nói, chư vị đều là đứng đầu một phái, không đáng mạo hiểm như vậy nơi này trừ hắn, cái khác năm vị đều là siêu cấp đại tông môn thái tử, mà hắn trực tiếp chính là một tông chi chủ, như thế đồng loạt giết vào thành đi, vạn nhất ra cái chỗ sơ xuất, chính là đại phiền toái cũng không phải sợ không tốt hướng na chút ngộ linh kỳ lão quái vật bàn giao, mà là có khả năng ảnh hưởng đến lần này chính ma hai đạo đại liên minh. Trừ cửu cười ha hả, nói, nguyên lai người đang lo lắng cái này, muốn ta nói, nếu như làm cái thái tử liền muốn thời thời khắc khắc làm rùa đen rút đầu, vậy cái này thái tử, không làm cũng được. chí ít ta trừ cửu là chắc chắn sẽ không đi theo loại người này, quá không có tiền đồ nói hay lắm. Trần Tuyết băng một trường đập vào trừ cửu đầu vai, khen như là hai cái nhiệt huyết hướng đỉnh lăng đầu thanh tương tự, nơi nào có nửa điểm nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nghiễm nhiên thái độ. Tiêu đạo hiếu, người điểm kia lòng giả dạ hẹp hòi liền nhận lấy đi. Lẫn mất nhất thời tránh không được một thế, chẳng lẽ một ngày kia địch nhân đánh tới cửa, còn có thể làm rùa đen rút đầu. Trần tuyết băng ai liền quay đầu nhìn về phía tiêu phàm, đĩnh đạc nói. Nàng kia tuyệt mỹ dung nhan tăng thêm cái này cực độ nữ hán tử tác phong, hỗn hợp thành một cỗ đặc thù mị lực, để trừ cửu cơ hồ thấy nhập mê tiêu phàm không khỏi bật cười bị người trách cứ lòng già dạ hẹp hòi tại tiêu chân nhân mà nói thật đúng là lần đầu lại càng không cần phải nói lời này còn là một vị cô nương ra nói hoàng tuyền thiếu quân cười nói tuyết tiên tử nói đúng tiêu đạo hiếu cái này lo lắng không cần có mọi người có thể tu luyện tới hôm nay ai cũng không phải đèn đã cạn dầu tự vệ thủ đoạn luôn luôn có một ít người cứ việc cách làm tốt nếu thật là ở trong thành gặp cái gì ngoài ý muốn đó cũng là vận mệnh đã như vậy trách không được người khác vị này hoàng tuyền thiếu quân, ngược lại là cùng sư phụ hắn hoàng tuyền chân quân đồng dạng, tính cách thẳng rất thoải mái. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta sáu người đồng tâm hiệp lực, dù là gặp được chút phiền phức, nếu không được cũng có thể thoát thân mà đi Âu Dương Thiên cũng nói. Không qua thái độ của hắn, liền phải cẩn thận phải nhiều, chưa mưu thắng trước mưu bại. Tốt, kia cách làm trước đó, tại hạ đã nói trước, chúng ta sáu người nhất định phải cùng tiến cùng lui, không phải làm theo ý mình. Vạn nhất gặp phải cái gì ngoài ý muốn, tiêu mỗ cũng tốt nghĩ cách mở ra thông đạo, để mọi người cùng nhau rời đi tiêu phàm cũng là vô cùng có quyết đoán người, thấy tất cả mọi người là nói như vậy, chỉ hơi chần chờ liền gật đầu đáp ứng. Chỉ cần 6 người hợp lại cùng nhau, có càn khôn đỉnh nơi tay, chiến cuộc bất lợi, hẳn là có thể kịp thời thoát thân. Cái này hiển nhiên, gì tiêu phân phó, mọi người nhao nhao gật đầu nói phải. Tiêu phàm lúc này bấm quyết cách làm, từng đạo trừ màu đỏ hỗn độn đồ án, nổi lên, chỉnh tề ở bên cạnh họ sắp hàng, dần dần dung hợp lại cùng nhau. Mọi người chỉ cảm thấy không khí chung quanh siết chặt, một cỗ khổng lồ không gian áp lực từ bốn phương tám hướng vào tới. Mọi người kìm lòng không đặng nhấc lên chân nguyên pháp lực, tế lên hộ thân lồng ánh sáng, đem mình bao khỏa trong đó. Không cần khẩn trương tiêu phàm nhẹ nói, ngữ điệu bình tĩnh nhu hòa. Trừ cử cái thứ nhất tán lồng ánh sáng, đối tiêu phàm, hắn là 100% tín nhiệm. Những người khác thấy thế, cũng đem hộ thể lồng ánh sáng thu vào. Đúng lúc này, tiêu phàm trong đầu bỗng nhiên vang lên chống Trơn Nhi thanh âm, trong hưng phấn kẹp lấy mê võng trị ý. Tiêu đại ca, ta phát hiện một cái vật kỳ quái, người có rảnh A. Tiến vào đến xem, những ngày này, chống Trơn Nhi vẫn luôn tại càn khôn đỉnh bên trong kiên nhẫn nghiên cứu những cái kia thần bí hỗn độn đồ án. Tiêu phàm cảm thấy khí thức của hắn, càng ngày càng cùng càn khôn đỉnh hòa làm một thể. Liên phảng phất hắn vẫn luôn tại càn khôn đỉnh nội sinh sống đồng dạng, không còn có hướng tiêu phàm đưa ra qua muốn thả hắn ra ngoài giống như đặt quyết tâm muốn lấy càn khôn đỉnh vì nhà chống trơn nhi vốn chính là không gian sinh linh từ mê cốc trong rừng mê hồn chi lực cùng không gian chi lực kết hợp với nhau dưới cơ duyên xảo hợp sinh ra một loại hoàn toàn mới sinh mệnh bây giờ dung nhập vào càn khôn đỉnh bên trong tiêu phàm mảy may đều không cảm thấy ngoài ý muốn bảo vật thông linh càn khôn đỉnh kỳ thật cũng là có mình linh tính chỉ bất quá lúc này chống trơn nhi bỗng nhiên xuất hiện thật đúng là đánh tiêu phàm trở tay không kịp thi pháp đến một nửa, hắn vô luận như thế nào cũng không thể dừng lại, nguyên thần xuất khiếu, tiến vào càn khôn đỉnh bên trong đi xem rõ ngọn ngành, đành phải nói cho chống trơn nhi, mình tạm thời không rảnh. Nha, vậy ngươi mau đem bên ngoài sự tình xong xuôi, tiến vào tới tìm ta, vật này, nhưng có thể cùng các ngươi vô cực môn tiền bối có quan hệ chống trơn nhi hiển nhiên có chút không vui vẻ, lại cũng chỉ có thể nói như vậy. Được tiêu phàm trong lòng hơi động, lập tức đồng ý. Chống chân nhi liền không lên tiếng nữa khẳng định lại đi nghiên cứu những cái kia hỗn độn đồ án đi. Tiêu phàm tiếp tục thi pháp, sau một lát, một cái hoàn chỉnh cỡ nhỏ không gian tạo ra, đem sáu người đều bao bọc ở trong không gian này. Tiêu phàm khu xử cỡ nhỏ không gian, hướng phía dưới Bạch phân Thành chậm rãi chìm xuống dưới. Trừ cửu bọn người nhìn lẫn nhau, cứ việc đều là kiến thức rộng rãi đại tu sĩ, giờ phút này cũng cảm thấy ngạc nhiên. Không gian chi thuật, bọn hắn cũng coi là cửu ngưỡng đại danh mà lại trong đó một hai người còn đối không gian chi đạo có chỗ nghiên cứu, lại cũng không nghĩ ra, lại có thể người vì kết giới, huyễn biến ra một cái độc lập cỡ nhỏ không gian ra, còn có thể thúc đẩy hướng về phía trước. Kỳ diệu như vậy, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Không lâu sau đó, không gian độc lập liền cùng Bạch Vân thành hộ thành đại trận phía ngoài nhất vòng bảo hộ tiếp xúc. Trong lòng mọi người không hiểu siết chặt, vô thanh vô tức, không gian độc lập xuyên qua, vòng bảo hộ không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hoặc là nói, Vòng bảo hộ ép cây liền không có cảm giác được không gian độc lập tồn tại, đối khắp cả hộ thành đại trận đến nói. Cỡ nhỏ không gian độc lập cùng nó hoàn toàn không tại một cái giao diện. Đây cũng là tiêu phàm tiếp nhận chống trơn nhi không gian tri thức về sau, chậm rãi lĩnh ngộ ra đến thần thông. Nếu không có tại càn khôn đỉnh bên trong cảm ngộ, không rảnh không nhi truyền thụ, hoàn toàn dựa vào mình nghiên cứu. Muốn ngộ ra thần thông như vậy, kia còn rất sớm đâu. Đương nhiên, loại thần thông này thiếu hụt cũng rất rõ ràng, đó chính là thi pháp thời gian quá dài, không thể bị ngoại lực quấy dày, càng không thể chịu đựng bất luận cái gì không gian chi lực công kích, mà lại có thể truyền tống khoảng cách cực kỳ có hạn. Nhưng đây đã là cực kỳ không tầm thường đột phá. Một ngày kia, khi tiêu phàm có thể tiện tay cấu trúc không gian độc lập, đồng thời tùy ý điều khiển thời điểm, đây mới thực sự là đỉnh cấp không gian thần thông, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Một lát sau, không gian độc lập lại rất thuận lợi xuyên qua tầng thứ hai tầng thứ ba vòng bảo hộ, tiến vào bạch vân thành trên không, chậm chậm hướng cự tháp phương hướng bay đi. Chỉ cần có thể thần không biết quỷ không hay tới gần đến cự tháp chi bên cạnh, việc này liền đã thành công hơn phân nửa, tiếp xuống, liền muốn nhìn hoàng tuyển thiếu quân lý luận có chính xác không. Chỉ cần cửu âm thiếu chủ cửu âm huế tinh có tác dụng, bạch phân thành phá, lập cùng nhưng đợi. Mắt thấy càng ngày càng gần cự tháp, trên mặt mọi người đều lộ ra hiểu ý tiếu dung. Tại không gian độc lập bên trong, bọn hắn không thể có quá lớn động tác. Bỗng nhiên ở giữa, một trận rất nhỏ gợn nước ba động vặn vẹo mà qua mọi người cơ hồ chưa cảm ứng được bất kỳ khác thường gì tiêu phàm lại bỗng nhiên sắc mặt đại biến kêu lên cẩn thận chỉ tiếc cái này nhắc nhở đã quá trễ dị biến cơ hồ là tại xét đánh không kịp bưng tai ở giữa phát sinh oanh một tiếng vang thật lớn không gian độc lập bỗng nhiên nổ tung một đạo màu xanh sấm cái bóng nhanh như thiểm điện hướng trần tuyết băng bay bắn xuyên qua bởi vì thân ở không gian độc lập bên trong tất cả mọi người không có làm bất kỳ chuẩn bị gì Tập kích bỗng nhiên giáng lâm mạnh như tuyết tiên tử cũng không kịp tế ra bất kỳ pháp bảo nào chỉ có thể bản năng một trường hướng nam màu xanh sấm cái bóng đánh ra lập tức a à một tiếng hết thảm thái cực môn thiếu chủ tựa như cùng một viên ra khỏi nòng đạn pháo bay nhanh mà ra hỗn đàn từ đầu đến cuối đứng tại tuyết tiên tử bên người trừ cửu gầm thét lên tiếng cổ tay khẽ đảo một trường mãnh kích mà ra lập tức cuồng phong gào thét phá mặt như đao trừ cửu mặc dù cũng không lấy luyện thể chi thuật tăng trưởng nhưng đã tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ tiện tay một kích đều là uy lực kinh người sau đó cũng là rên lên một tiếng ngân bào chấp loạn trừ cửu cũng bay ngã ra ngoài màu xanh sấm cái bóng tựa như tia chớp chợt lóe lên ngay sau đó âu dương thiên hoàng tuyền thiếu quân cùng cửu âm thiếu chủ đều đều phát ra tiếng rên rỉ cơ hồ là đồng thời kia màu xanh sấm cái bóng vậy mà một hơi tập kích năm người đồng thời nhiều lần đắc thủ năm tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ người người bị thương màu xanh sẫm cái bóng không ngừng nghỉ chút nào chỉ chợt lẽ, liền như quỷ mị đến tiêu phàm trước người một con đồng dạng màu xanh sẫm móng vuốt hướng tiêu phàm một thanh bắt tới tiêu phàm không phản ứng chút nào suy móng vuốt ôm đồm tại không trung tiêu phàm từng mảnh vỡ vụn lập tức tiêu tán ở trong hư không cũng chỉ là một cái bóng mờ thiên diệu huyễn thuật tiêu phàm đã sớm tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc làm sắp xuất hiện đến quả nhiên kiến công a à, một tiếng thở nhẹ màu xanh sẫm cái bóng ngưng lại tại mấy trượng bên ngoài dừng lại lộ ra chân dung lại là một tên thân hình cao lớn nam tử toàn thân màu xanh sẫm ngay cả diện mạo tay chân cùng trần trụi bên ngoài da thịt đều cùng hắn phục sức đồng dạng là màu xanh sẫm nhan sắc nếu không cẩn thận phân biệt thật đúng là rất khó đem hắn màu ra cùng phục sức khác nhau ra cái này màu xanh sẫm nam tử ngay cả nồng đậm lông mày mao đều là màu xanh sẫm mọc ra một viên mũi ưng một chương miệng rộng nhược quả hắn màu da cùng người bình thường đồng dạng, như vậy tướng mạo cũng là rất có uy nghiêm. Nhưng mà phối hợp kia màu xanh sẫm màu da, lại chỉ hiện ra quỷ dị, trang trọng uy nghiêm, kia là nửa điểm đều không thừa dưới. Sáu người, liền ngươi tránh thoát, quả nhiên có chút môn đạo, màu xanh sẫm nam tử nhìn từ trên xuống dưới tại cách đó không xa hiện thân mà ra tiêu phàm, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, tựa hồ đối với tiêu phàm có phần cảm thấy hứng thú. Tiêu phàm thần niệm chi lực quét qua, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc người này cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đồng thời đã ở vào hậu kỳ trạng thái đỉnh cao nhất, thậm chí cùng năm đó danh xưng đại tu sĩ thứ nhất Âu Dương Minh Nguyệt tương đối. Còn muốn càng thêm tiếp cận ngộ linh kỳ, trên thân lộ ra uy áp chi khí, cùng tiêu phàm đã từng thấy qua thiên quang lão tổ, nghiễm lực lão tổ cùng ngộ linh sơ kỳ tu sĩ tướng so, cũng không kém bao nhiêu. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng vẫn như cũng chỉ là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, không phải ngộ linh kỳ lão tổ, lại có thể trong nháy mắt ngay cả tổn thương năm tên cùng giai tu sĩ, mặc dù nói là tình hình đặc thù, giống như là đánh lén, nhưng cũng đầy đủ khiến người chấn kinh. Vương bát đản lúc này, ngã bay ra hơn 10 trượng bên ngoài trần tuyết băng rốt cục đứng thẳng người, đàn hé miệng, oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức giận tím mặt, mắt hạnh tròn cả, một tiếng gầm thét, cổ tay trắng lật một cái, trên lưng lợi kiếm ra khỏi vỏ, bay lên trên trời, một tiếng thanh thúy phượng gáy bỗng nhiên hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo lợi kiếm hư ảnh hướng màu xanh sẫm nam tử kích xạ mà hạ từ khi nàng tiến giai đại tu sĩ về sau tung hoành vô địch còn chưa hề bị thua thiệt như vậy tuy nói là đánh lén lại cơ hồ toàn không còn sức đánh trả quả thực lẽ nào lại như vậy trừ cửu cũng là sắc mặt tái xanh khoát tay càng hoàng chuông nổi lên hoàng sáng lóng lánh uy áp chi khí hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn nghiền ép mà đi hoàng tuyền thiếu quân âu dương thiên cửu âm thiếu chủ đám ba người cũng là âm mặt lạnh lấy riêng phần mình cầm pháp bảo binh khí Tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đem màu xanh sẫm nam tử chém thành muôn mảnh. Mặc dù bọn hắn bên trong mấy vị đều là vừa vận tiến giai hậu kỳ không lâu, nhưng riêng phần mình thân là siêu cấp đại tông môn thiếu chủ, chân thực sức chiến đấu mạnh, tuyệt không phải bình thường đại tu sĩ có thể so sánh, dù coi như là một chút tiến giai hậu kỳ nhiều năm cùng giai tu sĩ, coi là thật động thủ, cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Ai ngờ trong nháy mắt, năm người đồng thời bị người đánh lén thụ thương, thực tế là vô cùng nhục nhã đối bọn hắn ánh mắt phẫn nộ cùng đầy trời mà dưới mưa kiếm, màu xanh sẫm nam tử cơ hồ là không thèm để ý chút nào, khóe miệng kéo một cái, hiện lên một tia khinh thường chi ý, bỗng nhiên ở giữa, thân thể nhoáng một cái, vô số đạo mực bóng người màu xanh lục từ hắn đứng thẳng địa phương tách rời mà ra, mỗi một cái đều cùng hắn bản tôn giống nhau như đúc, nhất là khiến người giật mình là, tựa hồ mỗi một cái đều lộ ra cường đại uy áp, để người trong lúc nhất thời, căn bản liền phân biệt không ra ai là bản tôn ai là phân thân. Tiêu phàm thầm kinh hãi, hắn từng tại ma diễm thành bên ngoài được chứng kiến tam thủ ma lang ba huyễn thân, tính được thần hồ kỳ kỹ, nhưng cùng trước mắt cái này màu xanh sẫm nam tử tương đối, tam thủ ma lang quả thực chẳng đáng là gì, ba huyễn thân thực tế lên không được bàn tiệc. Một tiếng gào thét, một trăm ngàn cái cái bóng đón trăm ngàn đạo kiếm quang ninh kích đi lên, đưa tay liền bắt hướng na từng đạo lợi kiếm. Đều không ngoại lệ, mỗi đạo mực bóng người màu xanh lục đều là cường hoành như vậy động tác, không tránh không né, ôm đồm ra dù là người đứng xem đều đều là hậu kỳ đại tu sĩ, ánh mắt sắc bén, trong chấp nhoáng này, cũng nhìn hoa cả mắt, không kịp nhìn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vụt một tiếng vang, không chung trăm ngàn đạo kiếm quang bỗng nhiên tiêu tán, mà trăm ngàn đạo mực bóng người màu xanh lục cũng bỗng nhiên hướng ở giữa hợp lại, một lần nữa hóa thành màu xanh sẫm nam tử, vững vàng đứng ở nơi đó, tay phải ở giữa, một mực cầm trần tuyết băng trường kiếm. Chuôi này hàn lóng lánh trường kiếm, tựa như thông linh tính, chính đang không ngừng vặn vẹo dãy ruộ dốc hết toàn lực, muốn tránh thoát trói buộc. Mọi người không khỏi đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Phân quang bắt ảnh, thiên ma bách biến. Chốc lát, cửu âm thiếu chủ thấp giọng kêu lên, cả người quấn hắc vụ không ngừng cuồn cuộn. Không sai, người còn có chút ánh mắt, không hổ là cửu âm quốc thiếu chủ màu xanh sẫm nam tử ánh mắt trong chớp nhoáng tại cửu âm thiếu chủ mơ hồ không rõ trên mặt đánh một vòng, vừa cười vừa nói. Người cùng thiên ma lão tổ là quan hệ như thế nào? Cửu âm thiếu chủ kêu lên, hắc hắc, đã sớm nghe nói, cửu âm tông cùng chúng ta thiên ma đạo hệ ra đồng nguyên, ta trước kia là không thể nào tin được, hiện tại xem ra, thật là có điểm khả năng. Dù coi như như thế, các người cửu âm tông cũng bất quá là thiên ma đạo một cái chi nhánh thôi, tuyệt không phải chính tông màu xanh sẫm nam tử nói, khóe miệng kéo một cái, mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Đang khi nói chuyện, mực bàn tay lớn màu xanh lục, hay là một mực cầm trần tuyết băng trường kiếm. Trần tuyết băng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, bấm quyết cách làm, không ngừng thúc giục bảo vật, trường kiếm kia phát ra ong ong thanh âm, tựa hồ cũng đã cạn kiệt toàn lực, lại là vô luận như thế nào đều tránh thoát không ra. Tiểu tử, buông tay, trừ cử một tiếng quát lớn, đưa tay một trường, trùng điệp đánh vào càng hoàng chuông bên trên, cổ phát chuông lớn phát ra ầm ầm nổ vang, từng vòng từng vòng sóng âm hướng về màu xanh sẫm nam tử càn quét mà đi. Màu xanh sẫm nam tử nhẹ buông tay, buông ra trần tuyết băng trường kiếm, tiện tay vạch một cái, một đạo màu xanh sẫm gợn sóng cuồn cuộn mà ra, ở giữa không trung cùng càng hoàng chuông sóng âm đụng vào nhau trong khoảnh khắc hai cỗ lực lượng liền trôn vùi vào vô hình trừ cửu sắc mặt hơi đổi một chút liền là ngưng lực không phát không có thúc đẩy càng hoàng chuông phát động vòng thứ hai công kích trần tuyết băng nâng tay khẽ vẫy đem không trung trường kiếm thu hồi lại chỉ thấy hàn lóng lánh lợi kiếm trở nên có mấy phân ảm đạm hiển nhiên bị thương không nhẹ chuôi này thái a kiếm là trần tuyết băng bản mệnh binh khí thái cực môn tứ đại thần kiếm một trong dĩ vãng quét ngang quần tà không đâu địch nổi không ngờ hôm nay lại kém chút bị người tay không chiếm đi. Cứ việc tuyết tiên tử trong lòng nổi giận, nhưng cũng cưỡng ép ngăn chặn kia cỗ lửa giận. Không có lập tức xuất thủ lần nữa. Ừm, là tiên hoàng chuông hàng nhái, mặc dù phỏng chế cấp bậc không cao, nhưng cũng có chút uy lực. Màu xanh sẫm nam tử lại đối trần tuyết băng cùng nàng thái A kiếm làm như không thấy, chỉ là tiếp cận trừ cửu trước mặt càng hoàng chuông, hai mắt nhắm lại. Nhẹ nhàng gật đầu, nói, trừ cửu trong lòng thầm kinh hãi, cái này ma nhân, chẳng lẽ không phải từ thất dạ giới đến, mà là Nam Châu đại lục bản thổ cao nhân. Bằng không mà nói, làm sao đối với hắn pháp bảo sử dụng mà biết rất nhẫm. Hắn cái này miệng càng hoàng chuông, đúng là thượng giới trí bảo tiên hoàng chuông hàng nhái, thái thượng tông trấn giáo trí bảo một trong. Bất quá người này nói càng hoàng chuông phỏng chế cấp bậc không cao. Trừ cửu tự nhiên tuyệt không tán đồng, cho tới nay, trừ cửu đều là loại kia địch mạnh càng mạnh, chết không phục cứng rắn tính tình, nhất là đối mặt cùng giai tu sĩ, cửu công tử cho tới bây giờ đều chưa từng phục qua thua. Nhưng mà đối mặt cái này màu xanh sẫm nam tử, cứ việc cũng là cùng giai tu sĩ, trừ cửu lại cũng không thể không tại ở sâu trong nội tâm thừa nhận, đơn đả độc đấu, mình quả thật không phải người này địch thủ. Vừa rồi càng hoàng chuông một kích, cố nhiên không có dốc hết toàn lực, nhưng cũng sử suốt bảy tám phần uy lực. Lại bị người này tiện tay vạch một cái, liền hóa giải mất, tranh lệch của song phương là rõ ràng. Cửu công tử ngạo khí về ngạo khí, lại không phải kẻ lỗ mãng màu xanh sẫm nam tử lập tức đem ánh mắt từ càng hoàng chuông bên trên rời. Chăm chú vào trừ cửu trên mặt, nhếch miệng cười một tiếng, nói. Theo ta được biết, càng hoàng chuông chính là thái thượng tông trấn giáo trí bảo, nói như vậy, các hạ là thái thượng tông nhân vật trọng yếu rồi. Còn trẻ như vậy, lại vừa mới tiến cấp không nhiều. Ân, ta biết, ngươi là trừ cửu, lần này, trừ cửu là mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Chẳng những hắn, mấy người khác đều giật mình không phải tiểu vừa rồi màu xanh sẫm nam tử một ngụm liền gọi ra cửu âm thiếu chủ thân phận còn có thể giải thích nói là bởi vì thiên ma đạo cùng cửu âm tông đồng nguyên lẫn nhau quen thuộc lúc này lại đem trừ cửu nhận ra được đây cũng không phải là nhãn lực vấn đề giật mình về sau trừ cửu liền lạnh cười nói các hạ tâm cơ rất sâu chưa nói tới bình thường người ta nhưng lười đi để ý tới nhưng các người mấy vị vẫn có chút đặc thù thái thượng tông tại nam châu đại lục cũng coi là siêu cấp đại tông bổn thiếu chủ quan tâm kỹ càng một chút, chính là chuyện đương nhiên. Vị này tính cách mạnh mẽ tiên tử, tay cầm thái A kiếm, thái cực môn tứ đại thần kiếm một trong, hắc hắc, nếu như ta không có đoán sai, các hạ chính là giải khánh chân nhân đích tôn nữ trần tuyết băng tuyết tiên tử. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt càng sâu nghe tiếng, tuyết tiên tử tính tình, so nam nhân còn cương liệt màu xanh sẫm nam tử ánh mắt, chuyển qua trần tuyết băng trên mặt, nhìn từ trên xuống dưới, miệng bên trong chật chật có âm thanh, thần tình kia lại phảng phất trưởng giả tại phê bình một tên hậu bối, hơn nữa còn là phê bình tiểu hài tử ngữ khí. Trần Tuyết băng một gương mặt xinh đẹp tấm, cơ hồ muốn nhỏ xuống nước tới. Nhiều năm như vậy, ai dám ở trước mặt nàng vô lễ như thế cuồng vọng. Dám làm người như vậy, đã sớm chết không có chỗ chôn. Hừ, các hạ là ai, dạng này trăm phương ngàn kế tìm hiểu tin tức của chúng ta, là mục đích gì? Âu Dương Thiên lạnh lùng quát hỏi, màu xanh sẫm nam tử khóe miệng kéo một cái, lại lộ ra loại kia mang theo ngạo nghễ mỉa mai ý cười ánh mắt tại âu dương thiên trên mặt quét qua cười hắc hắc nói các trong hạ thể chí dương lôi điện phồng lên chắc là hạo thiên tông truyền nhân xin hỏi họ gì đại danh không phải là âu dương thiên âu dương thiên sắc mặt một hàn ánh mắt hung quang lấp lóe tựa như lúc nào cũng sẽ hướng màu xanh sẫm nam tử xuất thủ màu xanh sẫm nam tử lại không thèm để ý chút nào trên mặt ý cười càng đậm ha ha có ý tứ thật không nghĩ tới vậy mà lại tại cái này bạch vân thành bên trong một lần tính tụ họp nhiều như vậy nhân vật trọng yếu xem ra lần này các ngươi nam châu đại lục là bỏ hết cả tiền vốn dự định một lần là xong hắc hắc như thế nói đến hai vị thân phận hẳn là cũng kém không nhiều a à. nói ánh mắt hướng tiêu phàm cùng hoàng tuyền thiếu quân trên mặt khẽ quét mà qua hoàng tuyền thiếu quân hừ lạnh một tiếng nói xem ra các hạ đối với chúng ta nam châu đại lục chính mà đại tông tình hình hiểu rõ rất nhiều không sai tại hạ họ hứa, chính là xuất thân cùng hoàng tuyển thần điện nguyên lai là hứa thiếu quân, thất lễ màu xanh sẫm nam tử vừa chắp tay, ôm quyền nói. Lại không biết vị này, lại là môn nào phái nào thiếu chủ, xin thứ cho mắt phụng về. Màu xanh sẫm nam tử ánh mắt, định tại tiêu phàm trên mặt. Từ hắn hiện thân đến nay, một mực huy sái tự nhiên, đối mặt sáu tên cùng giai tu sĩ, hào không khẩn trương bối rối, ngược lại bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bế nghế quần hùng ngạo nghế tư thế, nhưng ở nội tâm của hắn lại vẫn luôn tại thời khắc chú ý Tiêu Phàm. Bởi vì trong 6 người, lấy Tiêu Phàm tu vi cao nhất, khó khăn lắm đã đến Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới đại thành. Vừa rồi giao thủ, Tiêu Phàm cũng là một cái duy nhất tránh thoát hắn đánh lén người. Xem ra người này vô cùng có khả năng trở thành cuộc chiến hôm nay biến số lớn nhất. Tại hạ Tiêu Phàm, thẹn trưởng vô cực môn Tiêu Phàm lạnh nhạt nói. Vô cực môn, màu xanh sẫm nam tử song nghi dương lên, Vô cực môn không phải cũng sớm đã xuống dốc sao? tiêu đạo hữu cái này vô cực môn, chẳng lẽ cùng lúc trước cái kia vô cực môn, không là một chuyện. Màu xanh sẫm nam tử tiến vào Nam Châu Đại Lục về sau, đối Nam Châu Đại Lục các đại siêu cấp tông môn tình hình, đều làm kỹ càng hiểu rõ. Vô cực môn làm năm đó Nam Châu Đại Lục thứ nhất tông môn, tự nhiên cũng tại hắn chú ý liệt kê, chỉ là ngàn năm trước liền đã triệt để xuống dốc, liền cũng không còn để ở trong lòng. Cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc, tiêu phàm cười cười, hỏi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, Tại hạ họ ma, đường đại thiên ma đạo tổ, chính là là tại hạ sư tôn màu xanh sẫm nam tử cười hắc hắc, nói. Mọi người sắc mặt đều biến, giao diện đại chiến đánh nhiều năm như vậy, bọn hắn đương nhiên đối thất giả giới tình hình, ít nhiều có chút hiểu rõ. Thiên ma đạo chính là thất giả giới thứ nhất tông môn, đường đại thiên ma đạo tổ càng là danh xưng thất giả giới đệ nhất nhân. Thất giả giới ma quân, chỉ cần vừa nhắc tới thiên ma đạo cùng thiên ma đạo tổ, kia là người người kính ngưỡng. Lại không nghĩ tới, sẽ ở đây đụng phải thiên ma đạo tổ dòng chính truyền nhân mà lại từ tu vi của hắn cùng ngạo khí đến xem người này vô cùng có khả năng cùng thân phận của bọn hắn đồng dạng chính là thiên ma đạo thiếu chủ thiên ma đạo tổ người thừa kế khó trách thần thông như thế cao minh nói như vậy bạch phân thành chủ lâu đạo hiếu là cùng đạo hiếu giao thủ âu dương thiên hỏi không sai lâu võ cũng coi như là rất không tệ thế mà có thể ở dưới tay ta trèo trống gần nửa canh giờ Phóng tượng huyết mạch luyện thể chi thuật, quả nhiên có độc đáo chi bí. Bất quá cũng chỉ thế thôi, mà lại bọn hắn lâu ra cái này kích phát thánh linh huyết mạch bí thuật, cũng có lợi có hại. Lâu võ từ đầu đến cuối khó mà tiến thêm một bước, liền cùng cái này bí thuật có quan hệ. Đem mỗi một phân tiềm lực đều kích phát ra đến, còn muốn tiến dai, đó chính là người si nói mộng. Hắc hắc, màu xanh sẫm nam tử vừa cười vừa nói, giọng nói nhẹ nhàng bên trong kẹp lấy khinh thường. Hiển nhiên đối bạch vân thành lâu ra bí thuật có chút xem thường. Nói thật, ta là thật có điểm không rõ, chẳng lẽ Nam Châu Đại Lục Đại Tông Môn đã như thế xuống dốc sao? Thế mà lại phái ra năm vị thiếu chủ tới làm chuyện nguy hiểm như vậy? Hắc hắc, hẳn là chư vị sư tôn, đều lão hồ đồ rồi sao? Im ngay, lập tức liền có mấy người một đồng quát lên, trừ cử bọn người, đều đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Hoàng tuyền thiếu quân lạnh cười nói, các hạ sư tôn để người độc thân ở đây, đó mới là thật lão hồ đồ màu xanh sẫm nam tử cười ha ha một tiếng nói chư vị là nghĩ cùng nhau tiến lên dựa đa số thắng a có gì không thể cửu âm thiếu chủ hỏi ngược lại đây chính là giao diện đại chiến không phải giang hồ quy củ đơn đả độc đấu đương nhiên có thể ta không nói không được bất quá chư vị đừng quên đây là đang bạch phân thành chư vị không ngại hướng bốn phía nhìn xem hay là các người quen thuộc cảnh sắc a màu xanh sẫm nam tử dứt khoát hai tay ôm ngực dù bận vẫn ung dung nói. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng mọi người run lên, vội vàng hướng nhìn bốn phía, chỉ thấy kia cao ngất cửa tháp, y nguyên đứng sừng sững ở cách đó không xa, xung quanh là minh mông vô bờ nội hồ, sóng nước lấp loáng, phong cảnh tú lệ, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, nhưng mà nhìn kỹ, lại liền có thể cảm giác ra không ổn tới. Vô luận là cửa tháp hay là nội hồ, tựa hồ cũng có chút không lớn chân thực, nhất là sóng nước lấp loáng mặt hồ, đã thật lâu không có thay đổi qua hình tượng. Huyễn cảnh, hoàng tuyền thiếu quân giật mình, kêu lên, sắc mặt một chút trở nên cực kỳ khó coi. Ừm, cuối cùng là nhìn ra, chư vị đã rơi vào ta thiên ma trong ảo cảnh, chẳng lẽ còn muốn đi ra ngoài không thành. Nguyên lai tưởng rằng một trận, còn nhiều hơn hao chút tâm tư, ai ngờ nhiều như vậy đầu cá lớn đưa tới cửa, thật là làm cho người không tưởng tượng được, hắc hắc. Các hạ coi là nương tựa theo chỉ là một cái huyễn trận, liền có thể vây khốn ta nhóm. Hoàng tuyền thiếu quân lạnh lùng nói, chỉ là một cái huyễn trận, hắc hắc, xem ra hứa đạo hiếu cũng tinh thông trận pháp chi đạo. Như vậy đi, mà nào đó liền đứng ở chỗ này bất động, mặc cho hứa đạo hiếu phá trận, chỉ cần hứa đạo hiếu có năng lực phá mất tại hạ cái này thiên ma huyến cảnh, mà nào đó liền cung tiến chư vị rời đi, tuyệt không gây khó dễ, như thế nào. Màu xanh sẫm nam tử liền cười, nhìn về phía hoàng tuyển thiếu quân ánh mắt, tràn ngập khiêu khích chi ý. Thật chứ, hoàng tuyền thiếu quân hai mắt khẽ hít một cái, màu xanh sẫm nam tử cười hắc hắc, một bộ ta cần phải lừa gạt thần thái của ngươi. Hoàng tuyền thiếu quân hừ một tiếng, nói, rất tốt, vậy ta liền thử một chút, ngược lại muốn xem xem, đại danh đỉnh đỉnh thiên ma đạo, đến cùng có gì ghê gớm thủ đoạn màu xanh sẫm nam tử khoát tay áo, mỉm cười nói. Hứa đạo hiếu, mời, tiêu đạo hiếu, hoàng tuyền thần điện phá trận khôi lỗi danh khí 10 điểm vang dội, cùng hứa đạo hiếu vừa vỡ trận, chúng ta liền một cùng ra tay, đánh vỡ hộ thành lồng ánh sáng, rời đi nơi đây đúng lúc này, tiêu phàm trong tai vang lên Âu Dương Thiên truyền âm thanh âm. Nhìn ra được, Âu Dương Thiên vẫn luôn tương đối khẩn trương. Tiêu phàm ngược lại cũng có thể lý giải, bất kể nói thế nào, nơi này là Bạch Vân Thành bên trong, đã kinh động cái này thiên ma thiếu chủ, việc cấp bách tự nhiên là lập tức phá vây mà đi, về phần phá trận, vậy liền không cần nhắc lên. Bởi vì cái gọi là thiên kim chi tử tỏa bất thủy đường. Âu Dương Thiên thân là hạo thiên tông thiếu tông chủ, thân phận gì cùng quý giá, từ không muốn ở đây cùng người liều mạng đừng bảo là cái này thiên ma thiếu chủ mạnh mẽ như thế, coi như có thể đem bị giết, lại có thể thế nào. Cuối cùng vẫn là tính mạng mình quan trọng, về phần cố ý cùng Tiêu Phàm thương nghị, tự nhiên là hy vọng hắn có thể tại quan trọng trước mắt ngăn trở cái này thiên ma thiếu chủ. Trong 6 người, lấy Tiêu Phàm cảnh giới tối cao, cái này đoạn hậu nhiệm vụ. Đương nhiên muốn rơi trên đầu hắn. Tiêu Phàm nhẹ nhàng ừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hoàng Tuyền thần điện phá trận khôi lỗi, hắn cũng đã được nghe nói chính tốt mở mang kiến thức một chút. Hoàng tuyền thiếu quân ống tay áo lắp một cái, quang mang lấp lánh bên trong, sáu con khôi lỗi thú từ chữ vật vòng tay bên trong bắn ra. Những khôi lỗi này thú hình thể không lớn, nhìn qua cùng phổ thông sói xanh không chênh lệch nhiều nhỏ, toàn thân lóng lánh, còn mọc ra một hai cánh, lộ ra linh áp, cũng tại kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn. Nhưng những khôi lỗi này thể nội, có khác một cỗ cực kỳ nguy hiểm giữ dần khí tức, khiến người gặp một lần phía dưới. Liền kim lòng không đặng đề cao cảnh giác, a à, có chút ý tứ, một mực dù bẩn vẫn ung dung màu xanh sẫm nam tử, trên mặt cũng lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Cái này tựa như là chuyên môn phá trận khôi lỗi. Phá trận khôi lỗi có thể luyện ra cao như vậy đẳng cấp đến, hứa đạo hữu cũng coi là rất bỏ được tốn tiền vốn hoàng tuyển thiếu quân thầm giật mình. Không nghĩ tới hắn vừa để xuống ra cái này mấy đầu khôi lỗi, chưa thi triển thần thông. Liền bị cái này đến từ dị giới ra hỏa nhận ra được, cái này thiên ma thiếu chủ, quả nhiên uyên bác. Hẳn là tại thất dạ giới, cũng có cùng loại phá trận khôi lỗi. Lấy khôi lỗi phá trận, kỳ thật tính không được là hoàng tuyển thần điện bí kỹ độc môn, không ít tinh thông khôi lỗi thuật tông môn. Đều có cùng loại thần thông, bất quá hoàng tuyển thần điện phá trận khôi lỗi, đặc biệt có tên. Phá trận khôi lỗi đối phó huyến trận, nhất là hữu hiệu. Tu sĩ bị vây ở huyến trong trận, vô luận như thế nào chấn định. Tổng khó tránh khỏi bị mình chứng kiến hết thảy ảnh hưởng, trên thực tế là mình lắc lương mình, cơ hồ tất cả huyến trận đều là dùng đồng dạng nguyên lý bị nhốt người mình phát huy tác dụng thường thường so huyến trận bản thân còn muốn to lớn khôi lỗi vô tri vô biết vốn là thiếu hụt nhưng dùng tại phá trận phía trên lại phù hợp vô tri vô biết liền sẽ không bị chứng kiến hết thảy bối rối sẽ chỉ dựa vào đơn giản nhất trực giác làm việc rất nhiều huyễn trận thường thường nhất cử có thể phá đáng tiếc a à, cái này phá trận khôi lỗi lại thần kỳ muốn phá ta thiên ma huyễn cảnh kia vẫn là kém xa màu xanh sẫm nam tử lập tức cười nói thật sao đạo hữu ngược lại là rất tự tin hoàng tuyền thiếu quân cười lạnh một tiếng tay trái bấm quyết miệng lẩm bẩm đi ống tay áo lắc một cái số đạo pháp quyết bắn ra đánh vào sáu đầu khôi lỗi thể nội sáu đầu khôi lỗi trong mắt hồng quang đại phóng riêng phần mình rít lên một tiếng triển khai hai cánh hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi đảo mắt liền ẩn vào hư giữa không trung không thấy bóng dáng hoàng tuyền thiếu quân một tay chắp sau lưng đầu có chút ngóc lên khóe môi vểnh lên tựa hồ đối với khôi lối của mình cực kỳ tự tin màu xanh sẫm nam tử lại phảng phất so hắn càng thêm tự tin một lát sau hoàng tuyền thiếu quân lông mày nhẹ nhàng nhân lại lập tức lại giãn ra màu xanh sẫm nam tử lại khóe miệng hơi vểnh lên nói thế nào gặp được phiền phức rồi muốn hay không tại hạ hỗ trợ a à? hừ đa tạ hảo ý các hạ không khỏi quá tự tin nói hoàng tuyền thiếu quân túm môi hết dài một tiếng lập tức liền từ địa phương khác nhau chuyển đến nhọn tiếng khóc xem như cho hắn đáp lại Hoàng tuyền thiếu quân liền cười, lạnh cười nói, các hạ đem cái này thiên ma huyễn cảnh thổi đến trên trời ít có trên mặt đất hoàn toàn không có, nguyên lai like cũng chỉ thường thôi. Chúng ta đi, dưới chân độn quang cùng một chỗ, phía bên trái bên cạnh kích bắn đi. Âu Dương Thiên không chút do so dự, đi sát đằng sau ở phía sau. Hắn đã sớm tại thời khắc chuẩn bị, Trần Tuyết Băng lại vẫn nổi giận đùng đùng tiếp cận màu xanh sẫm nam tử, bộ ngực cao vút gấp gáp chập trùng, rất rõ ràng, cứ như vậy đi, tuyết tiên tử thực tế là nuốt không dưới khẩu khí này. Nàng không đi, trừ cửu cũng không đi, yên lặng đứng tại bên cạnh nàng, tiếp cận màu xanh sẫm nam tử. Đi quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiêu phàm bỗng nhiên liền đến trước người bọn họ, thấp giọng nói. Nói thật, nếu như là hắn lẻ loi một mình ở đây, ngược lại không sợ hãi. Cái này thiên ma huyễn cảnh cố nhiên cao minh, có càn khôn đỉnh nơi tay, tăng thêm hắn càng thêm tinh diệu không gian chi kỹ, màu xanh sẫm nam tử thần thông lại kinh người, lại cũng chưa chắc liền có thể lưu được hắn. Nhưng cùng trừ Cửu bọn người ở tại cùng một chỗ, lại không thể mạo hiểm. Đồng hành năm người, thất thủ bất kỳ người nào, đều đem đối lần này liên quân tạo thành to lớn ảnh hưởng. Trừ Cửu gật gật đầu, cổ tay khẽ đảo, liền tóm lấy chân tuyết băng cổ tay trắng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, đi theo Cửu Âm thiếu chủ về sau, phía bên trái bên cạnh độn đi. May mà Tuyết Tiên tử vẫn chưa giận dữ, cũng không có tránh thoát, mặc cho trừ Cửu bắt lấy cổ tay của nàng, đưa nàng kéo đi. Tiêu Phàm đoạn hậu, từ đầu đến cuối đều là đang đối mặt lấy màu xanh sẫm nam tử. Màu xanh sẫm nam tử nhếch miệng cười một tiếng, giơ tay lên, hướng bọn hắn vung một chút, vững vàng đứng tại chỗ, không nhúc nhích, căn bản liền không lo lắng bọn hắn sẽ rời khỏi. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, màu xanh sẫm nam tử thân hình biến mất theo. Bên người cảnh sắc đã biến, mặc dù hay là ở bên trong trên hồ không, cự tháp bên cạnh, nhưng cự tháp lại đổi cái vị trí, cảm giác bên trên cùng bọn hắn khoảng cách thêm gần. Đi đầu dẫn đường hoàng tuyển thiếu quân, lại bỗng nhiên dừng lại bước chân. Như thế nào, Âu Dương Thiên bận biểu tức hỏi, hoàng tuyền thiếu quân không lên tiếng, nâng tay khẽ vẫy, hư không một trận vặn vẹo, một đầu hai cánh sói xanh khôi lỗi kích xạ mà đến, dừng ở trước người hắn, miệng bên trong phát ra chi chi thanh âm. Tựa hồ đang cùng hoàng tuyển thiếu quân câu thông, chốc lát, hoàng tuyển thiếu quân gật gật đầu, phía bên phải phía trước vào tới. Âu Dương Thiên tự nhiên hay là theo sát, tuyệt không chịu lạc hậu nửa bước liên tiếp chuyển đổi mấy cái phương hướng hoàng tuyền thiếu quân song nghi dần dần nhíu chặt hứa đạo hiếu đến cùng có đi hay không được ra ngoài cái thứ nhất không kiên nhẫn đương nhiên là tuyết thiên tử kêu lên hoàng tuyền thiếu quân nhíu chặt song nghi trong mắt tinh sáng lóng lánh hay là không rên một tiếng bất quá từ thần thái của hắn cũng có thể nhìn ra được tình hình tựa hồ không thể lạc quan mọi người tại đây đều đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ coi như cũng không tinh thông trận pháp chi đạo, lại cũng đều là kiến thức rộng rãi hạng người, rất rõ ràng, bọn hắn chỉ là tại huyễn trong trận xoay quanh tử. Hứa đạo Hiếu còn muốn nếm thử a. Đúng lúc này, màu xanh sẫm nam tử thanh âm vang lên, một trận gợn nước ba động, tại cách đó không xa hiện thân mà ra, mỉm cười nhìn về phía mọi người, khóe miệng mỉa mai chi ý, cho dù ai đều thấy thanh thanh sở sở. Đã sớm nghe nói qua Hoàng tuyển Thần điện phá trận khôi lỗi, đại danh đỉnh đỉnh, hôm nay gặp mặt, không gì hơn cái này quả nhiên là chăm nghe không bằng một thấy. Hắc hắc, hứa huynh, phải thừa dịp sớm nghĩ cách, nơi thị phi, không thể ở lâu. Vang lên bên tai Âu Dương Thiên truyền âm thanh âm, lúc này, Âu Dương thiếu chủ nhưng không tâm tư đi so đo màu xanh sẫm nam tử thái độ. Hoàng Tuyền thiếu quân biến sắc, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng tàn khốc, bỗng nhiên hai tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm Đốt, một tiếng quát lớn, lập tức, một trận oanh thanh âm ùm ùm vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ hủy diệt lực lượng, từ bốn phương tám hướng càn quét mà ra, đột nhiên, tựa hồ chấn động đến toàn bộ hư không đều tại run rẩy kịch liệt, không khỏi cùng nhau biến sắc. Không hề nghi ngờ, hoàng tuyển thiếu quân đây là dẫn bạo hắn sáu đầu phá trận khôi lỗi. Tự bảo, đây là phá trận khôi lỗi mạnh nhất, cũng là đòn sát thủ sau cùng. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, hoàng tuyển thiếu quân tuyệt không chịu tùy tiện sử dụng. Những khôi lỗi này mặc dù chỉ có kim đan hậu kỳ cảnh giới, nhưng làm đặc biệt phá trận khôi lỗi, luyện chế cực kỳ không dễ. Hoàng Tuyền thiếu quân tinh thông khôi lỗi thuật, có thể tùy tiện luyện chế ra nguyên anh sơ kỳ khôi lỗi, nhưng chưa hề đem phá trận khôi lỗi luyện đến cao như vậy cấp bậc, kim đan hậu kỳ đã là cực hạn của hắn. Dĩ vãng mặc kệ gặp được mạnh cỡ nào pháp trận, chỉ cần tế ra phá trận khôi lỗi, cơ hồ là không có gì bất lợi. Dưới mắt, lại bị cái này nhìn qua thường thường không có gì lạ thiên ma huyến cảnh bước đến tự bạo khôi lỗi. Trong khoảnh khắc, bọn hắn chỗ đứng không gian liền cấp tốc bắt đầu vặn vẹo, phảng phất huyến tượng, từng mảnh vỡ vụn, tiêu tán thành vô hình. Nguyên bản liền ở bên người cách đó không xa cửa tháp cùng dưới chân nội hồ, bỗng nhiên biến mất không còn tâm tích. Hộ thành đại trận kỳ quái vòng bảo hộ, xuất hiện lên đỉnh đầu. Đi, hoàng tuyền thiếu quân trong lòng vui mừng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng lồng ánh sáng vào tới, cổ tay khẽ đảo, lộ ra pháp bảo. Cái này hộ thành đại trận lồng ánh sáng cố nhiên lợi hại, nhưng từ bên trong hướng ngoại đột phá, xa so từ hướng ngoại bên trong đột phá muốn dễ dàng hơn nhiều sáu tên hậu kỳ đại tu sĩ liên thủ một kích mạnh hơn hộ thành lồng ánh sáng cũng có thể nháy mắt liền xé mở một đường vết rách tới đúng lúc này bóng người lóe lên ngăn ở trước mặt hắn lại là tiêu phàm hứa đạo hiếu chậm đã tiêu đạo hiếu người cái này là ý gì hoàng tuyền thiếu quân bỗng nhiên đè lại đột quang kêu lên sắc mặt biến hóa quan trọng trước mắt tiêu phàm chẳng lẽ muốn tương trợ địch nhân không thành tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu ánh mắt hướng lên phía trên quét tới Chẳng biết lúc nào, màu xanh sẫm nam tử sớm đã xuất hiện tại đám người đỉnh đầu, hai tay ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn, khóe miệng tràn đầy mỉa mai mỉm cười chi ý. Thế nào, cái này liền xong rồi, hứa đạo hữu chỉ có ngần ấy thủ đoạn, màu xanh sẫm nam tử nhẹ cười lên, thần thái có chút huệ hoài. Nói thật cho người biết đi, hứa đạo hiếu, dù coi như người phá trận khôi lỗi có thể phá thiên dưới tất cả huyễn trận, cái kia cũng phá không được ta thiên ma huyễn cảnh. Muốn phá thiên ma huyễn cảnh, chỉ có một cái biện pháp biện pháp gì. Đó chính là người tu vi so với ta mạnh hơn, cảnh giới cao hơn ta, thần niệm chi lực viễn siêu tại ta, kia cái này thiên ma huyễn cảnh, đối với ngươi mà nói, chính là không tồn tại. Ngươi chỉ cần một ý niệm, liền có thể đem huyễn trận phá mất. Ha ha, tất cả đây hết thảy, tự nhiên đều là hắn tại tự hỏi tự trả lời, bởi vì hắn cảm thấy dạng này rất thú vị, tựa như mèo vờn chuột đồng dạng, rất đáng được khoe khoang. Vương bắt đản, Trần Tuyết băng một tiếng gầm thét, ống tay áo lắc một cái, tám thanh trường kiếm bay múa mà ra, ở giữa không trung xoay chậm chậm, ở giữa thì là nàng bản mệnh binh khí thái A kiếm. Kiếm trận khí tức dâng lên mà ra, tuyết tiên tử mặc dù tính tình không tốt, nhưng cũng biết, bình thường thủ đoạn, tuyệt đối không làm gì được cái này ma nhân, trực tiếp tế ra thái cực môn cửu cung bát quái kiếm trận. Thái cực môn lấy kiếm trận văn danh thiên hạ, trong đó phức tạp nhất chính là cửu cung bát quái kiếm trận, bình thường cũng bị người cho rằng là uy lực mạnh nhất kiếm trận. Bình thường mà nói, Cửu cung bát quái kiếm trận đều là từ nhiều người hợp làm, nhiều nhất thời điểm, có thể lên vạn người đồng thời thúc đẩy cửu cung bát quái kiếm trận. Chỉ có công lực thâm hậu, thiên phú cực cao tu sĩ cấp cao, mới có thể một người bày ra phức tạp nhất cửu cung bát quái kiếm trận. Nữ nhân nên ôn nhu nhàn thục, người quá thô lỗ. Người biết không, ta rất tức giận, màu xanh sẫm ma người sầm mặt lại, gắt gao tiếp cận Trần Tuyết Băng, nói, ngữ khí lập tức trở nên lạnh như băng. Trần Tuyết Băng cười lạnh một tiếng, hai tay cũng chỉ như kích, giao nhau một chỉ. Chín thanh trường kiếm hào quang tỏa sáng, tốc độ xoay tròn bỗng nhiên tăng tốc. Siêu, màu xanh sẫm ma người thân thể nhoáng một cái, liền ở tại chỗ biến mất. Cẩn thận, trừ cử quát khẽ một tiếng, trùng điệp một trường, đánh vào càng hoàng chuông bên trên. Một vòng mắt trần có thể thấy to lớn kinh lực, hướng bốn phía cuồn cuộn mà ra, vô thanh vô tức đem hắn cùng trần tuyết băng đều bao phủ nó hạ. Được chứng kiến màu xanh sẫm nam tử thiên ma bách biến thân pháp về sau, Trừ cửu đã sớm đem tính cảnh giác đề cao đến 12 phân. Dù là như thế, như trước vẫn là không đủ. Không hề có điểm báo trước, màu xanh sấm ma nhân liền xuất hiện tại bên cạnh hai người, trực tiếp tránh thoát càng hoàng chuông to lớn cự lực. Cũng đem trần tuyết băng cửu cung bát quái kiếm trận lắc tại bên ngoài. Thật giống như hắn ngay từ đầu liền đứng ở chỗ này, cho tới bây giờ đều chưa từng di động vị trí. Giữ tận cười một tiếng, màu xanh sấm ma người thân thể lại nhoáng một cái lập tức vô số đạo mực bóng người màu xanh lục phân liệt mà ra mỗi một bóng người trên thân đều tản mát ra cường đại đến cực điểm không dưới bản tôn linh áp trong lúc nhất thời lại nơi nào phân rõ ràng cái kia một đạo là phân thân cái kia một đạo là bản tôn trần tuyết băng cùng trừ cửu đồng thời sắc mặt đại biến bọn hắn kinh lịch dù giàu tình hình như vậy lại cũng rất ít trải qua thân là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ như thế nào tùy tiện bị người lấn đến thiết cận ở giữa nhưng loại tình hình này hiện tại hết lần này tới lần khác liền phát sinh màu xanh sẫm ma nhân hạ quyết tâm muốn nhất cử đem trần tuyết băng cầm xuống vừa ra tay chính là thiên ma bách biến tuyệt chiêu chớ nhìn hắn mặt ngoài không thèm để ý chút nào nhưng mà đồng thời đối mặt hai vị cùng giai tu sĩ lại có thể nào thật như thế dù bận vẫn ung dung tự nhiên vừa ra tay liền dốc hết toàn lực cái này thiên ma bách biến thật đúng là khiến người ta khó mà phòng bị nhưng vào lúc này trong hư không một trận gợn nước ba động vặn vẹo mà qua vô số màu xanh sẫm phân thân đều nhào vào không trung trần tuyết băng cùng trừ cửu đã ở trước mặt hắn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi màu xanh sẫm mà người thân thể nhoáng một cái mấy chục đạo phân thân trong chớp nhoáng thu hồi lại song nghi có chút sơ lên tựa hồ có chút kinh ngạc mấy trượng bên ngoài trần tuyết băng cùng trừ cửu hiện thân mà ra bạch bào lóe lên tiêu phàm liền đứng ở bên cạnh họ nhàn nhạt, nhạt nhìn xem màu xanh sẫm nam tử âu dương thiên hoàng tuyền thiếu quân cùng cửu âm thiếu chủ cũng đồng loạt tụ tập trung một chỗ, hướng màu xanh sẫm nam tử trợn mắt nhìn. Hắc hắc, tiêu trưởng giáo tốt tuấn không gian thần thông, qua nhiều năm như vậy, có thể từ ta thiên ma bách biến thủ hạ hai lần toàn thân trở ra người, thật đúng là rất hiếm thấy màu xanh sẫm ma nhân miệng bên trong cười, trong hai mắt lại là tinh quang lấp lóe, gắt gao tiếp cận tiêu phàm, như dao. Các hạ là dự định lấy sức một mình, đối trả cho chúng ta sáu cái. Âu Dương Thiên Hừ lạnh hỏi, màu xanh sẫm ma nhân liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường ý cười, nói. Âu Dương thiếu chủ, lá gan của ngươi coi là thật rất nhỏ, còn không bằng một cái nương môn. Lúc đầu muốn đối phó các ngươi sáu cái, bất quá ta lần này không phải muốn giết các ngươi, mà là muốn bắt sống, vậy vẫn là bảo hiểm một điểm tốt. Đều đi ra đi, nâng tay khẽ vẫy, chỉ thấy xung quanh hư không một trận vặn vẹo, vô số ma nhân hiện thân mà ra, lập tức đem tiêu phàm cùng sáu người vây vào giữa. Những này bỗng nhiên xuất hiện ma nhân, ước chừng có hai ba mười vị nhiều, mỗi một người tu vi đều không thấp, trong đó chỉ ít có 5-6 tên Nguyên Anh hậu kỳ đại ma tôn, còn lại cũng đều là Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ cấp cao. Các sát binh khí pháp bảo, lạnh lùng tiếp cận trong vòng vây tiêu phàm bọn người. Âu Dương Thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này thiên ma thiếu chủ một mực cùng bọn hắn nói nhăng nói cuội, nguyên lai sử chính là kế hoãn binh, tại tụ tập nhân thủ. Cuốn lấy bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy mất là được, chờ ta từng cái chậm rãi thu thập. Màu xanh sẫm ma nhân cười lạnh một tiếng, quát, tuân mệnh, thiếu chủ, hai ba mười tên cao dai ma nhân đồng loạt khom người lĩnh mệnh, thái độ cực kỳ kính cẩn. Mọi người cẩn thận, Âu Dương Thiên kinh hãi, kêu lên, cổ tay khẽ đảo, liền muốn tế ra pháp bảo. Ngay lúc này, bên người không khí một trận vặn vẹo, trong nháy mắt, liền bị huyễn trận chi lực cưỡng ép chia cắt ra đến, tiêu phàm bọn người không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có một tên đại ma tôn cùng ba tên nguyên anh kỳ tu sĩ, vây quanh ở bên cạnh hắn, cùng hắn rằng co màu xanh sẫm ma nhân vừa rồi đã nói đến hết sức rõ ràng chính là muốn cuốn lấy bọn hắn sau đó đem bọn hắn cả đám đều bắt sống bọn hắn cũng không phải phổ thông nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà là siêu cấp tông môn tương lai đứng đầu một phái chỉ cần bắt được bọn hắn âu dương minh hạo phương thánh nhân cùng sợ ném chuột vỡ bình trận chiến này khỏi phải đánh liền đã thua thậm chí ma nhân có thể trên người bọn hắn gieo xuống cấm chế lại bất động thanh sắc đem bọn hắn thả trở về đến tương lai bọn hắn tiếp trưởng tông môn đại quyền chẳng khác nào cả cái tông môn đều rơi vào ma nhân điều khiển bên trong chỉ là bọn hắn mặc dù khám phá ma nhân âm mưu lại cunai cách đối phó cái này thiên ma huyễn cảnh lại kỳ diệu như vậy ngay cả nửa điểm kháng cự chi lực đều không có liền bị ma nhân chia ra bao vây ảo cảnh một chỗ khác trong không gian nhìn qua vây quanh ở bên cạnh mình bốn tên ma nhân tiêu phàm song mi có chút nhau một tên hậu kỳ đại ma tôn một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Rất rõ ràng, là lúc sau kỳ đại ma tôn làm chủ, cùng Tiêu Phàm chính diện đối đầu, cái khác ba tên cảnh giới hơi thấp ma nhân thì từ bên cạnh cho kiềm chế. Chờ đợi Thiên Ma thiếu chủ một một đem bọn hắn đều thu thập hết. Tiêu Phàm nguyên lai tưởng rằng màu xanh sẫm ma nhân sẽ cái thứ nhất đối phó chính mình. Không nghĩ tới lại mất được rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, màu xanh sẫm ma nhân an bài như thế rất là hợp lý. Đã nhận định tiêu phàm là trong 6 người người mạnh nhất, vậy sẽ phải đem hắn đặt ở cuối cùng đối phó. Trước đêm 5 người khác đều cầm xuống lại nói, bằng không mà nói, vừa lên đến liền đối đầu người mạnh nhất, cũng không biết muốn đánh tới khi nào. Có lẽ còn không có cầm xuống tiêu phàm, bên kia toa liền đã có người phá vây mà đi. Cứ việc thiên ma thiếu chủ đối thiên ma huyễn cảnh cực kỳ tự tin, nhưng trừ cử bọn người, nhưng cũng không có một cái tên soàng xính, nhất là đều là siêu cấp đại tông môn người thừa kế tùy thân mang theo các loại bảo vật, tuyệt không tầm thường hậu kỳ đại tu sĩ có thể so sánh. Nói không chừng liền có cái gì pháp bảo nghịch thiên, có thể đột phá huyễn cảnh. Các hạ hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, các người tuyệt không phải thiếu chủ địch thủ, cùng giai tu sĩ. Từ không có người từ dưới tay hắn đào tẩu qua tiêu phàm đối diện tên kia mặt đỏ hậu kỳ đại ma tôn, cười hắc hắc nói, ngữ khí 10 điểm nhẹ nhõm Cũng không trách hắn tự tin như vậy, tại thiên ma trong ảo cảnh, bốn cặp một, còn chỉ cần cuốn lấy Tiêu Phàm một đoạn thời gian, lại không có so đây càng nhẹ nhõm tự tại nhiệm vụ. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, nháy mắt liền đến tên kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ trước mặt, cổ tay khẽ đảo, một thanh thanh kim sắc trường kiếm nổi lên, một kiếm liền chém xuống. Kia nguyên anh trung kỳ ma nhân giật nảy cả mình, lại nghĩ không ra Tiêu Phàm nói đánh là đánh, ngay cả nửa câu đều chẳng muốn nói. Tiêu Phàm động tác thực tế quá nhanh, hắn ngay cả nửa điểm suy nghĩ thời gian đều không có chỉ có thể bản năng khoát tay, dơ lên trong tay binh khí nghênh kích đi lên. Răng rắc thanh kim sắc trường kiếm bỗng nhiên đứt gãy, vỡ ra thành mười mấy phiến. Nguyên Anh trung kỳ ma nhân không khỏi trợn mắt hốc mồm, lại cũng không nghĩ ra, sẽ là kết quả như vậy. Trong lúc này, nhất định có cái gì không đúng. Chỉ tiếc, hắn còn không có nghĩ rõ ràng đến cùng có cái gì không đúng, vỡ thành mười mấy phiến thanh kim sắc trường kiếm. Đã hóa thành 12 chuôi thanh đoạn kiếm màu vàng, đồng loạt cắt mà xuống, lưới kiếm phía trên, lóng lánh tử vong hàn quang sư huynh cứu mạng nguyên anh trung kỳ ma nhân trong chốc lát dọa đến hồn phi thiên bên ngoài cái gì cũng không kịp làm chỉ có thể như thế thét lên nửa tiếng lập tức tiếng thét chói tai liền im bặt mà rừng biến thành một tiếng ngắn ngủi rú thảm thanh kim sắc quang mang hiện lên máu tươi vẩy ra nháy mắt một cái cái này tu vi không kém nguyên anh trung kỳ ma nhân liền bị cắt thành vô số khối vụn một đạo cao mấy tấc lục sắc nguyên anh từ khối vụn bên trong bắn ra, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, liền hướng nam mặt đỏ hậu kỳ ma tôn bay đi. Phích lịch một tiếng, một đạo tia chớp màu bạc lướt qua, còn không tới kịp thi triển thuấn di chi thuật lục sắc nguyên anh, ngay tại lôi điện phía dưới, hồi phi yên diệt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu phàm một kích thành công, dưới chân không chút nào dừng lại, độn quang lóe lên, nháy mắt liền tới kia hai tên nguyên anh sơ kỳ ma nhân trước mặt kia hai tên nguyên anh sơ kỳ ma nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua tiêu phàm, hoàn toàn bị cái này phích lịch thủ đoạn dọa sợ, căn bản liền chưa tỉnh hồn lại. Chờ bọn hắn rốt cuộc kịp phản ứng thời điểm, một cỗ thái sơn áp đỉnh lực lượng hủy diệt, đã vào đầu bao phủ xuống. Long tượng nặng tay, tiêu phàm trầm giọng quát khẽ, phốc một tiếng, đáng thương hai tên nguyên anh sơ kỳ ma nhân, ngay cả gọi cũng không kịp kêu một tiếng, cứ như vậy bị long tượng nặng tay cự lực đánh cho đứt gân gãy xương biến thành máu thịt be bét một đoàn, ngay cả Nguyên Anh đều không thể trốn tới. Tên kia mặt đỏ đại ma tôn hai mắt chừng phải so châu trứng còn lớn hơn, gắt gao tiếp cận tiêu phàm, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Đây cũng quá gọn gàng. Thiên ma ảo cảnh một chỗ khác, hoàng tuyền thiếu quân mặt mũi tràn đầy âm trầm, ống tay áo lắc một cái, số cỗ khôi lỗi từ chữ vật vòng tay bên trong bắn ra, quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Cái này mấy đầu khôi lỗi hình dạng khác nhau, có giống sư tử lão hổ cùng mãnh thú, cũng có giống tê giác cử viên cùng man thú, càng có một đầu thân sinh hai cánh trời giống chim khôi lỗi, mỗi đầu khôi lỗi đều có nguyên anh sơ kỳ khí tức. Nguyên anh kỳ khôi lỗi, tại tu chân giới vốn cũng không thấy nhiều, Hoàng Tuyền Thần Điện cố nhiên lấy am hiểu chế tạo khôi lỗi chứ danh, nhưng một hơi thả ra năm đầu nguyên anh kỳ khôi lỗi, cũng có thể xưng là đại thủ bút. Ngay cả đứng tại hắn đối diện cách đó không xa thiên ma thiếu chủ, đều hai mắt khẽ híp một cái, nói. Thủ bút thật lớn, Hoàng Tuyền Thần Điện không hổ là ma đạo thập đại tông một trong, quả thật là tài đại khí thô nói thật, Đơn độc một đầu khôi lỗi sức chiến đấu cũng không thế nào cường hãn, một đầu nguyên anh sơ kỳ khôi lỗi, thường thường không phải cùng giai tu sĩ đối thủ. Năm đầu nguyên anh sơ kỳ khôi lỗi, tại Thiên Ma thiếu chủ trong mắt, chẳng đáng là gì. Nhưng nếu như lại thêm một cái nguyên anh hậu kỳ hoàng tuyển thiếu quân, vậy liền coi là chuyện khác. Hiệp trợ tác chiến thời điểm, Vô Tri vô biết, hung hãn không sợ chết khôi lỗi, tuyệt đối so năm tên có máu có thịt nguyên anh sơ kỳ tu sĩ muốn đáng sợ nhiều lắm thử nghĩ đối thủ toàn lực cùng hoàng tuyển thiếu quân chém giết thời điểm, năm đầu khôi lỗi không muốn sống hướng trước mặt vỏ tới, thậm chí không tiếc tự bạo, ra sao chờ nguy hiểm. Bất quá, nếu như hứa đạo hiếu chỉ có như thế một điểm áp đáy hòm thủ đoạn lời nói, muốn thu thập ngươi, cũng là không khó. Thiên ma thiếu chủ hắc hắc một trận cười lạnh, nói. Nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ trước hết nhất đối đầu Trần Tuyết Băng, có vẻ như hắn là thật đối vị kia thái cực thiếu chủ bất mãn, ai ngờ cái thứ nhất đối đầu lại là Hoàng Tuyền thiếu quân ngẫm lại cũng không kỳ quái hoàng tuyền thiếu quân tinh thông pháp trận mặc dù thiên ma huyễn cảnh thần kỳ vô so mình toàn lực đối phó người khác thời điểm khó tránh khỏi sẽ có sơ hở nếu là bị cái này hoàng tuyền thần điện thiếu chủ thừa cơ rời khỏi coi như không hoàn mỹ thiên ma thiếu chủ là rất truy cầu hoàn mỹ người trước cầm xuống hoàng tuyền thiếu quân đem nguy hiểm tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái lại bình tĩnh thu thập những người khác rất tốt có đúng không vậy liền chờ ngươi thắng lại nói miệng không muộn Hoàng tuyền thiếu quân hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo, một cái màu ngà sữa bình bát nổi lên, nâng ở trong lòng bàn tay. Thiên ma thiếu chủ dứt khoát hai tay ôm ngực, mỉm cười nhìn qua hắn, kia vẻ ngạo nhiên, quả thực có thể đem người phổi đều tức điên. Hoàng tuyền thiếu quân tay trái bấm quyết, miệng lầm bẩm bỗng dưng lật tay một cái bên trong bình bát, rầm rầm dòng nước chi tiếng nổ lớn, một cỗ thanh tịnh trong suốt cột nước, từ bình bát bên trong phun ra ngoài. Trong nháy mắt liền như là hồng thủy cuồn cuộn, Hướng về Thiên Ma thiếu chủ càn quét mà đi. Bên cạnh hắn năm đầu khôi lối, cũng tại thời khắc này lách mình mà động, nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Ngập trời hồng thủy khoảnh khắc đem Thiên Ma thiếu chủ bao vây lại. Tật, Hoàng Tuyền thiếu quân một tiếng quát lớn, bỗng nhiên ở giữa, thanh tịnh trong suốt hồng thủy, hiện lên từng tia từng tia sương mù. Bốn phía không khí bỗng nhiên hạ xuống, thoáng qua Thiên Ma thiếu chủ thân hình cao lớn liền bị triệt để băng phong, hóa thành một cái màu xanh sẫm băng điêu, tại một khối to lớn băng cứng bên trong lộ ra cực kỳ quỷ dị, cùng lúc đó, năm đầu khôi lỗi tại băng điêu trên không nổi lên, rất hiển nhiên là chuẩn bị tại Thiên Ma thiếu chủ phá vây thời điểm, bỗng nhiên cho hắn hung hăng một kích. Lại không nghĩ rằng, Hoàng Tuyền Hàn băng nhất cử kiến công, không cần đến bọn chúng xuất thủ, Thiên Ma thiếu chủ liền bị đông lại. Dễ dàng như vậy đắc thủ, Hoàng Tuyền thiếu quân không khỏi sửng sốt một chút, trên mặt không có chút nào vẻ vui mừng, ngược lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù hắn cũng không hoài nghi mình bản mệnh pháp bảo uy lực, nhưng thiên ma thiếu chủ lúc trước bày ra cường đại sức chiến đấu để hắn bằng trực giác cũng có thể biết trong lúc này khẳng định có vấn đề không có khả năng dễ dàng như vậy liền chế trụ tên này đại địch nhưng vào lúc này hoàng tuyền thiếu quân nhìn thấy băng phong tại cự băng chi bên trong thiên ma thiếu chủ cao lớn màu xanh sẫm thân thể bỗng nhiên vỡ nát hóa thành điểm điểm mảnh vỡ tiêu tán thành vô hình huyễn thuật hoàng tuyền thiếu quân lập tức hiểu được kinh hãi chỉ nghe hắc hắc một trận cười khẽ một đạo mực thân ảnh màu xanh lục bỗng nhiên liền ở bên người nổi lên trước đó không có nửa phân dấu hiệu kỳ thật tại xác định băng phong chính là một cái bóng mở về sau hoàng tuyền thiếu quân liền đã đề cao gấp trăm lần cảnh giác bất đắc dĩ thiên ma thiếu chủ thuấn di chi thuật thực tế quá mức huyền diệu thậm chí ngay cả nửa chút đoan nghê đều không phát hiện được thậm chí liên tục né tránh thời gian đều không có trực tiếp liền đến bên cạnh hắn không đủ ba bước chỗ cơ hồ là mặt đối mặt cái mũi đối cái mũi con mắt đối với con mắt từ khi Hoàng Tuyền thiếu quân thành tài đặt chân giang hồ về sau, còn chưa hề để cho địch nhân sát lại như vậy chi gần. Thiên ma bách biến, danh bất hư truyền. Lúc này, Hoàng Tuyền thiếu quân chỉ tới kịp lật tay một cái cổ tay, cầm trong tay bản mệnh pháp bảo xem như một cục gạch, dùng sức hướng thiên ma thiếu chủ đập tới. Đường đường Hoàng Tuyền thần điện thái tử, uy chấn một phương nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, vậy mà sử xuất dạng này ngây thơ đấu pháp đến, giản làm cho người ta cười đến rụng răng. Nhưng đây là Hoàng Tuyền thiếu quân duy nhất có thể làm động tác. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, ngực đau đớn một hồi, cả người liền bay lên, trực tiếp về sau bay ngã ra ngoài. Người còn giữa không chung, liền hoa hoa liên thanh, liên tiếp phun ra hai ngụm máu tươi. Một trương mặt đỏ biến thành tái nhợt nhan sắc, cho đến lúc này, kia năm đầu khôi lỗi mới hướng về thiên ma thiếu chủ kích xạ mà đến, hoàng tuyền thiếu quân muốn ngăn cản, vô luận như thế nào đều đã không kịp. Không có hắn bản tôn phối hợp, năm đầu nguyên anh sơ kỳ khôi lỗi sông lên, tuyệt đối chỉ là muốn chết. Thiên ma thiếu chủ cười hắc hắc, thân thể nhoáng một cái, mấy đạo nhân ảnh biến ảo mà ra, mỗi một bóng người đều tản mát ra cường đại đến cực điểm khí tức, không chút nào tại bản tôn phía dưới. Hoặc là nói, hắn chỉ cần thi triển ra thiên ma bách biến, liền rốt cuộc không phân rõ, không phải bản tôn không phải huyễn ảnh. Mỗi một đạo huyễn ảnh, cũng có thể là bản tôn, đây mới là thiên ma bách biến chân chính đáng sợ chỗ. Thử nghĩ đối thủ cường đại hơn nữa, cũng không thể đồng thời và mấy chục trên trăm tên cùng giai tu sĩ đối địch phanh phanh phanh, liên tiếp bạo liệt chi tiếng vang lên, như là năm đóa hoa mỹ pháo hoa, trong hư không một một nổ tung, nhìn qua khí thế hùng hổ đánh tới năm đầu khôi lỗi, trong nháy mắt liền bị đánh nổ. Hoàng Tuyền thiếu quân trong lòng lại là sợ hãi lại là thương tiếc, kém chút lại hoa một tiếng, một ngụm lão huyết phun sắp xuất hiện tới. Hắn lúc trước luyện chế những khôi lỗi này, không biết hao phí bao nhiêu tinh lực, ai ngờ một chút tác dụng đều không có cử đi, cứ như vậy bị người hủy phải không còn một mảnh nhất là khiến người buồn bực là những khôi lỗi này vốn là có tự bạo công năng tự bạo thời điểm uy lực kinh người dù coi như là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không dám đón đỡ dưới mắt lại cùng thiên ma thiếu chủ mấy đạo ảo ảnh đồng quy vô tận như vậy uổng phí hoàng tuyển thiếu quân một phen tâm huyết cùng hoàng tuyền thiếu quân chật vật hoàn toàn khác biệt thiên ma thiếu chủ lại là mỉm cười mà nhìn xem năm đầu khôi lỗi một một bạo liệt liền phảng phất đang thưởng thức mới ra vở kịch đợi đến cuối cùng một đầu khôi lỗi cùng nguyễn ảnh đồng quy vô tận lúc này mới hài lòng thở dài nghiêng đầu lại nhìn về phía miễn cưỡng đứng vững thân thể hoàng tuyền thiếu quân vừa cười vừa nói hứa đạo hiếu lúc trước ta diệt sát lâu võ thời điểm cảm thấy hắn thực tế quá yếu nghe nói còn là các ngươi nam châu đại lục mạnh nhất đại tu sĩ coi là thật có chút buồn cười hiện tại xem ra lâu thành chủ vẫn rất có hai lần không hổ là là các ngươi cái này một giới đại tu sĩ thứ nhất cái này lời ngầm cho dù ai đều hiểu lâu võ rất yếu các ngươi liền càng là yếu bạo Hoàng tuyền thiếu quân mặt tái nhợt, bỗng nhiên lại đỏ bừng lên. Chỉ là, trong lòng của hắn không phục nữa, lại cũng không thể không thừa nhận, đơn đả độc đấu. Mình quả thật không phải là đối thủ của người nọ, kém đến quá xa, dù là hắn không tiếc tự tổn tu vi, đem chân chính áp đáy hòm cứu mạng tuyệt kỹ làm sắp xuất hiện đến, chỉ sợ cũng vẫn là sẽ bị người này tiện tay phá vỡ, không được cái tác dụng gì. Một cỗ tuyệt vọng cảm giác bất lực, bỗng nhiên sông lên đầu, nhược quả là tại địa phương khác, đánh không lại còn có thể chạy, không thể trêu vào lẫn mất lên. Tại cái này thiên ma trong ảo cảnh, ngay cả tránh đều không trốn thoát. Tốt, hứa đạo hữu không giữ quy tắc làm một điểm đi, chỉ cần ngươi thức thời, ta cũng không có ý định thật tổn thương ngươi thiên ma thiếu chủ sầm mặt lại, tiếu dung trong chớp nhoáng thu vào, lạnh lùng nói. Dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng hoàng tuyển thiếu quân bên kia chậm rãi phiêu quá khứ, thần thái 10 điểm đương nhiên, như có lẽ đã đem Hoàng Tuyền Thiếu Quân coi là tù binh của hắn, chỉ cần giơ tay liền có thể chế trụ. Hoàng Tuyền Thiếu Quân đỏ bừng lên sắc mặt nháy mắt lại biến thành trắng bệch, rất nhanh lại biến thành xanh xám, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng kiên quyết chi sắc, tay trái bấm quyết, xoay tay phải lại, liền muốn đem mạnh nhất liều mạng thủ đoạn xuất ra. Mặc dù biết rõ cứ như vậy, sẽ cho mình tạo thành to lớn tổn thương, thậm chí sẽ trực tiếp đánh rất một cảnh giới, trong lúc này lại là không lo được coi như liều mạng vẫn như cũng không phải là đối thủ của người nọ coi như liều mạng về sau vẫn không chỗ có thể trốn nhưng lại không thể không làm sao cùng liều mạng một lần đường đường hoàng tuyền thần điện thiếu quân ngạo khí không thể mất bằng không mà nói dù là ngày sau trùng hoạch tự do cái này uốn gối đầu hàng cảm giác nhục nhã cũng sẽ vĩnh viễn rửa sạch không xong trở thành hắn cả một đời tâm ma tu vi lại khó có tắc tiến vào uốn gối đầu hàng cùng kiệt lực bị bắt kia là hoàn toàn hai chuyện khác nhau hắc hắc hứa đạo hiếu còn muốn liều mạng a à. Ta khuyên ngươi, không muốn làm cái này vô dụng sự tình, trừ để chính ngươi nguyên khí trọng thương, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hoàng tuyền thiếu quân cái này một hệ liệt thần thái biến hóa, tự nhiên đã sớm rơi vào thiên ma thiếu chủ trong mắt, không khỏi cười lạnh nói. Lập tức thân thể nhoáng một cái, thoáng qua liền đến hoàng tuyền thiếu quân trước mặt, nhấc tay vừa nhấc hóa làm một con lớn gần trượng cự thủ, lăng không bắt xuống dưới. Hoàng tuyền thiếu quân chỉ cảm thấy một cỗ cự lực vào đầu chân áp xuống, nháy mắt toàn thân đều bị gắt gao cầm cố lại, ngay cả một đầu ngón tay đều khó mà di động. Cầu tặc, hoàng tuyền thiếu quân vừa tức vừa gấp, gầm thét lên tiếng, hai mắt như muốn phun ra lửa. Đây là ngay cả cơ hội liều mạng cũng không cho A. À. Thiên ma thiếu chủ khóe miệng kéo một cái, màu xanh sấm trên mặt, hiện lên rõ ràng khinh miệt chi ý. Trong mắt hắn, đối thủ chân chính, chỉ sợ sớm đã khóa chặt những cái kia ngộ linh kỳ lão quái vật, cùng dai tu sĩ, đều chỉ là sâu kiến mà thôi đây mới thực sự là đại tu sĩ đệ nhất. Đúng lúc này, ba một tiếng vang nhỏ, phảng phất bong bóng bỗng nhiên bắn nổ thanh âm, một nói bóng người màu trắng, bỗng nhiên xé rách thiên ma ảo cảnh không gian bình chướng, nổi lên, đồng thời một cỗ đại lực mãnh liệt mà đến, cùng thiên ma thiếu chủ thủ hạ luồng sức mạnh lớn đó đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hoàng tuyền thiếu quân chỉ cảm thấy bao phủ trên người mình luồng sức mạnh lớn đó bỗng nhiên biến mất, cả người nháy mắt bình di hơn 10 trượng xa, lập tức nhảy lên một cái kinh nhi bất định hướng na bên cạnh nhìn lại quan trọng trước mắt xuất thủ tương trợ chính là tiêu phàm a à, lần này thiên ma thiếu chủ là thật lấy làm kinh hãi song nghi có chút nhào. theo lý lúc này tiêu phàm tuyệt không nên nên xuất hiện ở chỗ này hắn đều còn không có giải quyết cái thứ nhất đâu chẳng lẽ nói tiêu phàm giải quyết đối thủ còn nhanh hơn hắn lại nói tại cái này thiên ma huyến cảnh làm sao còn có người khác có thể tùy tiện ghé qua tiêu đạo hiếu, làm sao ngươi tới rồi? Bọn hắn đâu? Thiên ma thiếu chủ kinh ngạc nhìn qua tiêu phàm, hỏi. Tiêu phàm cười cười, từ tốn nói. Chết rồi chết rồi, ngươi nói đùa sao? Thiên ma thiếu chủ sướng sờ ngơ ngác một chút. Nếu như nói, tiêu phàm là lợi dụng đặc thù thần thông, xé rách hư không lại tới đây, còn có thể thông cảm được. Thiên ma huyến cảnh cố nhiên thần kỳ, lại cũng chưa chắc có thể đem mỗi người đều vây khốn. Dù sao tại trong ảo cảnh ghé qua cùng bài trừ toàn bộ huyễn trận là hai việc khác nhau hiện tại tiêu phàm lại nói cho hắn đối thủ của hắn đều bị diệt sát rơi đây chính là một tên hậu kỳ đại ma tôn lĩnh đội còn có ba tên nguyên anh tu sĩ tương trợ tại thiên ma trong ảo cảnh vậy mà nhanh như vậy liền bị giết đến sạch sẽ so hắn giải quyết hoàng tuyển thiếu quân thời gian còn thiếu tiêu phàm cổ tay khẽ đảo một thanh màu đen ngắn súng nổi lên mũi thương bên trên ma khí lượn lờ thiên ma thiếu chủ sắc mặt lập tức chìm xuống dưới hắn đương nhiên nhận ra được kia là mặt đỏ đại ma tôn bản mệnh binh khí bây giờ lại đến tiêu phàm trong tay, chỉ có thể nói rõ một vấn đề tiêu phàm không có nói láo. Từ thời gian này đến suy đoán, mặt đỏ đại ma tôn cơ hồ ngay cả nửa điểm sức lực chống đỡ đều không có, tiêu phàm vừa ra tay, hắn liền bị diệt mất. Tại khoảng thời gian này bên trong, tiêu phàm còn thuận tay diệt đi một tên nguyên anh trung kỳ ma nhân cùng hai tên nguyên anh sơ kỳ ma nhân. Bốn tên ma tôn, sừng sốt không có ngăn chặn tiêu phàm nhất thời nửa khắc. Dù coi như thiên ma thiếu chủ đem thiên ma bách biến phát huy đến cực hạn, chỉ sợ cũng chỉ có tốc độ như vậy. Rất tốt, không nghĩ tới ta còn thực sự là khinh thường ngươi. Một cái xuống dốc ngàn năm người xa cơ thất thế, còn có thể ra ngươi dạng này nhân tài mới nổi. Thiên ma thiếu chủ gắt gao tiếp cận tiêu phàm, ánh mắt lạnh lùng. Nói chuyện cẩn thận tiêu phàm lãnh đạm nói. Vậy thì thế nào, cái gì vô cực môn, vốn chính là người xa cơ thất thế thiên ma thiếu chủ cười lạnh nói. Tiêu phàm trong mắt bỗng nhiên bắn ra một cỗ sát cơ. Bởi vì ngươi không có giá trị gì, Vốn định để ngươi nhiều tiêu giao một lát, đưa ngươi lưu đến cuối cùng sẽ giải quyết. Đã ngươi đưa tới cửa, kia bổn thiếu chủ cũng không để ý hiện tại liền thu thập ngươi ta cũng không để ý hiện tại thu thập ngươi Tiêu Phàm gật gật đầu, lãnh đạm nói, lập tức chuyển hướng Hoàng Tuyền thiếu quân. Hứa đạo hiếu, ngươi còn chịu nổi a? À? Hoàng Tuyền thiếu quân ưỡn ngực một cái, cao giọng nói. Chịu nổi, chúng ta liên thủ, xử lý hắn Tiêu Phàm khoát tay áo, nói. Kia cũng không cần thiết, tránh khỏi hắn nói chúng ta lấy nhiều đánh ít thắng mà không võ. Muốn đánh, liền đánh tới hắn tâm phục khẩu phục ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên, sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. So thiên ma thiếu chủ cho tới nay biểu hiện ra ngoài ngạo khí. Cũng không kém bao nhiêu, rất tốt, hy vọng bản lãnh của ngươi, cùng khẩu khí của ngươi đồng dạng lớn thiên ma thiếu chủ cười lạnh. Tiêu phàm cong ngón búng ra, một viên màu đỏ đan dược bắn ra. Rơi vào hoàng tuyển thiếu quân trong tay, nói, hứa đạo hiểu, đây là ta luyện chế liệu thương đan thuốc, hiệu quả cũng tạm được, người trước ăn vào. Ta đưa người đi cùng Âu Dương đạo hữu tụ hợp Âu Dương thiên lão tử Âu Dương Minh Hạo cùng Hoàng Tuyền Thiếu Quân sư phụ Hoàng Tuyền chân Quân là sinh tử chi giao, chắc hẳn giữa bọn hắn cũng có chút qua lại. Tiến hắn đi cùng Âu Dương thiên tụ hợp, hẳn là đủ để tự vệ. Tốt, nhiều tạ tiêu đạo hữu Hoàng Tuyền Thiếu Quân cũng là cực kỳ sảng khoái tính tình, tiếp nhận đan dược, nhìn cũng không nhìn, liền đưa tiến vào miệng bên trong, ưng ực một tiếng, nuốt xuống. Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, một đạo hắc ảnh bắn ra, lăn khỏi chỗ, hóa thành một tên áo đen váy đen đầy đặn mỹ thiếu nữ, hướng Hoàng Tuyền thiếu quân hồn nhiên cười một tiếng, nói: "Đi theo ta nói, cũng chỉ như kích, trực tiếp hướng mình cái chán một điểm, một đạo màu bạc trắng mắt dọc nổi lên, siêu, một đạo đen nhánh cột sáng bắn ra, nháy mắt liền đem huyễn trận xé ra một góc." Hoàng Tuyền thiếu quân lại là kinh ngạc lại là vui vẻ, vội vàng hướng Tiêu Phàm vừa chắp tay, liền đi theo Hắc Lân sau lưng, biến mất trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật mắt chi quang, thiên ma thiếu chủ đầu tiên là giật mình, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách người này có thể tại thiên ma trong ảo cảnh xuyên qua, nguyên lai là có một đầu dạng này linh thú. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, thiên ma thiếu chủ lập tức hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Thật mắt chi quang cố nhiên có thể xé rách huyễn trận, nhưng loại này đẳng cấp yêu thú, tối đa cũng chỉ là có thể tại huyễn trong trận xuyên qua mấy lần mà thôi, nói đến phá trận mà đi, kia là không cần nghĩ. Trừ phi tu vi xa ở trên hắn, thần niệm chi lực cũng vượt xa hắn, kia mới có thể phá mất Thiên Ma Huyễn cảnh. Bằng không mà nói, cái này Thiên Ma Huyễn cảnh lại sao có thể trở thành Thiên Ma đạo trấn giáo tuyệt kỹ? Coi là dựa vào một đầu nho nhỏ yêu thú, liền có thể tại ta Thiên Ma trong ảo cảnh tới lui tự nhiên, thật sự là mơ mộng hão huyền. Ta đợi chút nữa liền để ngươi tốt tốt kiến thức một chút, Thiên Ma ảo cảnh chân chính chỗ lợi hại. Đánh liền đánh cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Tiêu phàm quát lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên tại biến mất tại chỗ, sau một khắc, ngay tại thiên ma thiếu chủ bên người hiện thân mà ra, một trường mãnh kích mà ra. Ba một tiếng, thiên ma thiếu chủ bị long tượng nặng tay cự lực đánh chúng vỡ nát, tan theo gió. Huyễn ảnh, mấy trượng bên ngoài, thiên ma thiếu chủ màu xanh sẫm thân thể hiển hiện ra, nhìn qua tiêu phàm, cười lạnh một tiếng, nói. Dù coi như người thuấn di thuật lại thần kỳ, không gian chi thuật lại khó lường, tại ta thiên ma trong ảo cảnh cũng bất quá là uổng phí sức lực mà thôi tuyệt đối không chỗ che thân tiêu phàm sau mi nhẹ nhàng nhân lại không có lần nữa xuất thủ thiên ma thiếu chủ cái này đấu pháp ngược lại là cùng hắn lúc trước đấu pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu thuấn di thuật thêm huyễn thuật lại thêm long tượng nặng tay nhất quán đều là tiêu phàm khắc địch chế thắng pháp bảo không nghĩ tới bây giờ trái lại thế nào chỉ có ngần ấy bản sự a à. vậy liền thử một chút thủ đoạn của ta Thiên ma thiếu chủ cười hắc hắc, thân thể nhoáng một cái, vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám. Trong chớp mắt, đầy trời đều là cái bóng của hắn. Mỗi một cái bóng đều uy áp bức người. Bá, cái này mấy chục trên trăm đạo phân thân, liền từ bốn phương tám hướng hướng tiêu phàm kích xạ mà tới. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông vận chuyển đến cực hạn, lại kinh ngạc phát hiện, thế mà không cách nào phân rõ ràng, cái kia một cái bóng mới là bản tôn. Tựa hồ mỗi một cái bóng, đều ẩn chứa cực hạn sát cơ. Dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn thi triển thuấn di thuật tránh thoát đi. Bỗng nhiên một trận cực kỳ bén nhọn tiếng xé gió vang lên, thiên ma thiếu chủ tại phía sau hắn hiện thân mà ra, trùng điệp một quyền, đánh về phía áo lót của hắn chính giữa. Dù là tiêu phàm phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, luyện thể thuật đăng phong tạo cực. Lúc này cũng không kịp né tránh, phía sau thanh kim sắc quang mang lóe lên, một mảnh lớn cỡ bàn tay vẩy rồng giáp hiển hiện, vừa vặn bảo vệ áo lót của hắn lập tức chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận đau đớn, một cỗ cự lực đánh tới. Cả người cũng bay ra mấy trượng xa, trong lúc vội vàng lưng eo dùng sức, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắc hắc, không gì hơn cái này, vài chục bước bên ngoài, thiên ma thiếu chủ cười lạnh liên tục, lại khôi phục mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Tiêu phàm chợt phát hiện thân, cứu dưới hoàng tuyền thiếu quân thời điểm, thiên ma thiếu chủ quả thực lấy làm kinh hãi, coi là gặp kinh địch, hiện tại xem ra. Chỉ thường thôi, cũng thế, Ngộ Linh phía dưới, ai là địch thủ? Ông ông âm thanh bên trong, phải rồng giáp bay múa mà ra, đem tiêu phàm toàn thân đều bao vây lại. Vừa rồi nếu không phải vảy rồng giáp kịp thời hộ chủ, dù coi như hắn nhục thân cường hoành, cũng không khỏi bị tổn thương. Người này không hổ là thiên ma đạo thái tử, thủ đoạn quả thật cao minh. Hừ hừ, coi là tránh tiến vào sắc rùa đen liền có thể không có việc gì. Ngược lại vừa vặn lấy ra luyện tay một chút, đón thêm ta một chiêu cảm nhận được vẩy rồng giáp bên trên lộ ra cực phẩm khôi giáp khí tức, thiên ma thiếu chủ càng thêm hưng phấn lên. Đối thủ càng mạnh, đánh lên mới càng có ý tứ. Tận khi dễ chút loại người vô dụng nguyễn đản, có mùi vị gì. Trong chấp nhoáng, trên dưới 100 đạo nhân ảnh liền tranh nhau chen lấn hướng về tiêu phàm chen chúc mà đi. Chảm, tiêu phàm khẽ quát một tiếng, 108 chuôi vẩy rồng kiếm bay múa mà ra, ở giữa không trung sen lẫn thành một chương kiếm vóng, hướng về kia trên dưới 100 đạo nhân ảnh chém bay đi, lấy tiêu phàm hiện tại thần niệm chi lực, lại không muốn bố trí thành kiếm trận, chỉ là đồng thời thúc đẩy 108 chuôi vảy rồng kiếm đối địch, tự nhiên là thước tha có dư. Suy 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 vảy rồng kiếm những nơi đi qua, huyễn ảnh từng đạo vỡ vụn, hóa thành điểm điểm quang vũ, tiêu tán ở hư giữa không chung. Những này huyễn ảnh nhìn như cùng bản tôn đồng dạng, có được cường đại uy áp, nhưng hư chính là hư, đến cùng hay là không chịu được vảy rồng kiếm một kích toàn lực. Ầm, um, đúng lúc này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy sau lưng đau xót, vậy mà lần nữa chúng chiêu, cả người lại bay ngã ra ngoài. Mặc dù có vẻ rồng giáp bảo hộ, không đến mức thụ thương, nhưng cũng ngực khí huyết cuồn cuộn, thật là khó chịu. Mấu chốt là loại này bị người đánh lén, né không thể né, tránh cũng không thể tránh cảm giác, thực tế quá tệ, tiêu phàm đã không biết bao lâu chưa từng trải qua, dù coi như cùng kim bằng tôn giả mạnh như vậy địch giao thủ, tiêu phàm cũng không có loại cảm giác này. Người cho rằng thiên ma bách biến là cái gì, tùy tiện thủ đoạn gì đều có thể phá giải được, thiên ma thiếu chủ tại phía sau hắn nổi lên, nhẹ khẽ vuốt vuốt mình quả đấm to lớn, cười lạnh nói. Xem chiêu, thân thể nhoáng một cái, trên dưới 100 đạo hư ảnh hướng tiêu phàm kích xạ mà tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện, đúng lúc này, thiên ma thiếu chủ trước mắt bỗng nhiên một hoa, tiêu phàm thân ảnh cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ừm, thiên ma thiếu chủ bỗng nhiên dừng lại bước chân, song nghi dương lên. Lần này, cùng dĩ vãng tiêu phàm thi triển thuấn di thuật đều không giống nhau, huyễn cảnh vậy mà vẫn chưa kịp thời đem tiêu phàm phương vị bóc lộ ra. Không biết tiêu phàm sử dụng gì loại thần thông, thế mà giấu giếm được trận pháp chi lực. Ngay tại thiên ma thiếu chủ vội vã tăng lớn thần niệm chi lực, bốn phía tìm kiếm thời điểm, phía sau hắn một trận gợn nước ba động vặn vẹo, tiêu phàm hiện thân mà ra. Nhìn quyền, một tiếng quát lớn, lập tức tiếng gió rít gào, cự lực bức nhân, dù là thiên ma thiếu chủ phản ứng lại nhanh nhẹn, thân thủ lại cao minh, lúc này cũng không có chỗ nhưng tránh không chỗ tránh được đành phải đem toàn thân chân nguyên đều nhấc lên, bảo vệ phần lưng. Phanh, trùng điệp một quyền đánh chúng thiên ma thiếu chủ sau lưng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thiên ma thiếu chủ thân thể to lớn bay ra ngoài. Người giữa không chung, sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt. Liền cùng hắn vừa rồi hai lần đánh lén tiêu phàm tình hình giống nhau như đúc, quả nhiên là hiện thế báo. Trọng yếu nhất chính là, người còn giữa không chung, thiên ma thiếu chủ liền đã lần nữa mất đi đối tiêu phàm cảm ứng rõ ràng có thể nhìn thấy tiêu phàm liền đứng ở nơi đó, thần niệm chi lực đảo qua đi, lại hoàn toàn không cảm ứng được tiêu phàm tồn tại, phảng phất tiêu phàm đứng chỗ đứng, chính là một cái bóng mờ, chớ biện thật giả. Ngay sau đó, tiêu phàm hướng hắn cười nhạt một tiếng, liền cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Là triệt để mất tích, hình thần đều mất, ẩn thân thuật, thiên ma thiếu chủ giật mình, sắc mặt trong chấp nhoáng chìm xuống dưới. Cái này người xa cơ thất thế vô cực môn trưởng giáo, các loại tiểu thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Sau một khắc, một trận gợn nước ba động, tiêu phàm tại thiên ma thiếu chủ sau lưng nổi lên, một quyền đánh ra. Thiên ma thiếu chủ khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, nháy mắt hóa thành trên dưới một trăm đạo hư ảnh, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Long tượng nặng tay đánh vào không trung, hắc hắc, người ẩn thân thuật, thế mà cùng gió tây đảo ô ra giống nhau đến mấy phần, đây thật là kỳ quái. Lập tức, trong hư không truyền đến thiên ma thiếu chủ kinh ngạc thanh âm, như có lẽ đã đối tiêu phàm hành động rõ như lòng bàn tay, có thể tại trọng quyền lâm thể nháy mắt, lóe lên một cái rồi biến mất. Chẳng lẽ tại Nam Châu Đại Lục cũng có ẩn thân phù? Tiêu phàm thần niệm chi lực hướng bốn phía quét tới, lại không cảm ứng được thiên ma thiếu chủ tồn tại. Vô dụng, coi như người hiểu được một điểm ẩn thân thuật ra mau, cũng không chỗ che thân. Ta hay là có thể dễ dàng mà tìm tới người chỗ ẩn thân. Cũng đừng quên, người tại thiên ma trong ảo cảnh, thiên ma thiếu chủ cười lạnh nói, tiêu phàm song nghi có chút nhân lại, một ngưng thần, lần nữa thôi động nguyên hư phù. Cái này nguyên hư phù thần kỳ, hắn là tự mình tự suy nghĩ qua, không ngớt bằng tôn giả cường đại như vậy thần hồn chi lực, đều bị hắn giấu quá khứ. Nhất cử thành công, thiên ma thiếu chủ lại ngạo khí, cũng bất quá là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cùng chỗ hắn tại cùng một cảnh giới. Miệng bên trong là nói như vậy, ai ngờ có phải là phô trương thanh thế. Nhưng là rất nhanh, sự thật liền chứng minh, thiên ma thiếu chủ thật đúng là không phải khoác lác. Cái này thiên ma huyến cảnh quả thật thần diệu vô so. Ngay tại tiêu phàm đã triệt để kích phát nguyên hư phù công năng. Tự tin đã hoàn toàn ẩn nấp hành tung khí tức dưới tình hình, suy một tiếng vang nhỏ, một đạo màu xanh sẫm cái bóng, từ bên cạnh hắn nổi lên, trong tay cầm một thanh đồng dạng là màu xanh sẫm đoản đao, như thiểm điện hướng tiêu phàm dưới xương sườn cắt tới. Tiêu phàm không cần suy nghĩ, ngón tay khẽ động, một thanh vẩy rồng đoàn kiếm nhanh chóng hướng nam màu xanh sấm cái bóng chém qua. Sóng đoàn kiếm lướt qua, màu xanh sấm cái bóng tựa như bọt biển vỡ tan mà ra, biến mất vô hình. Nhưng ngay sau đó, đạo thứ hai đạo thứ ba màu xanh sấm hư ảnh lại từ phương hướng khác nhau xuất hiện, đồng dạng tay cầm màu xanh sấm dao găm. Hướng tiêu phàm eo sườn cùng khó mà đề phòng mềm yếu bộ vị như thiểm điện cắt mà tới. Chém giết gần người, dao găm là lựa chọn tốt nhất. Tiêu phàm trầm mặt, chuôi thứ hai thứ ba thanh vẩy rồng đoàn kiếm bắn ra, đem hai đạo ảo ảnh chảm diệt. Hừ hừ, chỉ cần tại thiên ma trong ảo cảnh, ta thiên ma biến thân liền nhiều như hàng hà tinh số. Tầng tầng lớp lớp, cuồn cuộn không dứt ngược lại muốn xem xem, người có bao nhiêu chân nguyên pháp lực có thể tiêu hao. Trong hư không truyền đến thiên ma thiếu chủ cười lạnh thanh âm. Nhìn ra được, tiêu phàm mỗi một chuôi vẩy rồng đoàn kiếm chém ra, đều bám vào cường đại chân nguyên pháp lực. Tại dạng này ngắn ngủi nháy mắt, hắn thực tế rất khó phân biệt ra được, không phải huyễn ảnh không phải bản tôn, một khi bị bản tôn gần sát đến trước người mình, cũng quá mức nguy hiểm. Xem ra cái này thiên ma huyễn cảnh quả nhiên thần kỳ khó lường, thậm chí ngay cả ô gia nguyên hư phù đều mất đi tác dụng. Tự nhiên, cái này nguyên hư phù chỉ sợ cũng không phải chính phẩm, ô người không có khả năng coi là thật đem ra tộc áp đáy hòm bảo vật lấy ra cùng ngoại nhân trao đổi. Bằng không mà nói, dù coi như là thiên ma huyễn cảnh, cũng rất khó phát giác được tung tích của hắn suy 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 từ trong hư không giết ra đến huyễn ảnh càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, từ chung quanh phương hướng khác nhau, đối tiêu phàm phát động một đợt lại một đợt tiến công. Trong lúc này, mạnh như tiêu phàm cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể tế lên vảy rồng kiếm trận, một lần lại một lần đem những này huyễn ảnh chém giết. Đinh, tại liên tiếp tiếng xèo xèo bên trong, bỗng nhiên truyền đến binh khí tương giao giòn vang. Tiêu phàm giật mình, vội vàng hướng na vừa nhìn đi, lại chỉ thấy một đạo mực bóng người màu xanh lục, đã đột phá vảy rồng kiếm trận chặn đường, nháy mắt liền đến trước người mình, ngay cả kia màu xanh sẫm trên mặt cười lạnh, hai đầu lông mày mỉa mai cùng khinh thường chi ý, đều thấy nhất thanh nhị sở. Trong chốc lát, tiêu phàm liền ý thức đến, đây là thiên ma thiếu chủ bản tôn. Nhưng hết thảy đều đã không kịp, mực bóng người màu xanh lục, như thiểm điện từ bên người chợt lóe lên, tiêu phàm chỉ cảm thấy sườn trái đau đớn một hồi. Cứng rắn vô song vảy rồng giáp đã bị cắt mở, một cỗ máu tươi, từ sườn trái ở giữa vảy ra mà ra, trong khoảnh khắc liền biến thành màu nâu đen. Ngắn trên đao, rất rõ ràng tôi qua kịch độc, một trận đắc ý tiếng cuồng tiếu, tại cách đó không xa chấn vang lên. Còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, không gì hơn cái này, bên trong ta ma tâm cỏ chi độc, còn có cái gì di ngôn cần bàn giao sao. Mực bóng người màu xanh lục, tại ngoài mấy trường hiện thân mà ra, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ vẻ hưng phấn. Còn tưởng rằng thiên ma đạo có cái gì đặc biệt độc vật, bất quá là chỉ là ma tâm cỏ chi độc, tính được cái gì. Tiêu phàm cũng cười lạnh, mặt không đổi sắc, cổ tay khẽ đảo, từ một cái bình ngọc bên trong đổ ra một viên màu xanh biếc đan dược, đưa trong cửa vào, trong nháy mắt, hắn sườn trái vết thương dò dỉ tuôn ra màu nâu đen huyết dịch, liền biến thành màu đỏ tươi. Tiêu phàm tay phải tìm tòi, vết thương lập tức khép lại như lúc ban đầu, thanh kim sắc phải rồng giáp lần nữa lấp đầy, kín kẽ, nhìn không ra mảy may tổn hại vết tích. Thiên ma thiếu chủ không khỏi sửng sốt, lại không nghĩ tới, thiên ma đạo danh chấn thiên hạ ma tâm cỏ chi độc, lại bị người này tiện tay liền giải hết. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, hắn đương nhiên không biết, tiêu phàm chẳng những là vô cực môn trưởng giáo chân nhân, hay là kim châu thành y thánh, y thánh trận chung kết, quyết chính là giải độc khử độc bản sự, càng thêm nghĩ không ra, trước mắt cái này toa ma giới tu sĩ, từng tại bọn hắn thất giả giới thiên ma thành đợi qua không ngắn một đoạn thời gian, tinh nhiên qua thất giả giới các loại độc thảo độc vật. Đối tiêu y thánh dùng độc, thực tế là tìm sai đối tượng. Thiên ma thiếu chủ phiền muộn phải không được. Từ khi hắn tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới đại thành về sau, Tiêu Phàm là hắn gặp phải nhất ương ngạnh nhất đối thủ khó dây dưa, nếu như đổi một người, vừa rồi một đao kia, liền trực tiếp cắm vào trái tim, dù là lại là y thánh, lại là giải độc thánh thủ, lại có linh đan diệu dược, cũng không kịp phục dụng, lập tức độc phát mất mạng. Đối Tiêu Phàm, lại chỉ mở ra nhàn nhạt một đường vết rách. Đây là tại Tiêu Phàm tế ra vảy rồng kiếm trận, vảy rồng giáp lực phòng hộ trên phạm vi lớn suy yếu dưới tình hình, nếu không, chỉ sợ ngay cả cái này một đường vết rách cũng chưa chắc có thể cắt ra tới. Mà lại, tiêu phàm nhục thân cường hãn, cũng đến biến thái trình độ. Bất quá lập tức, thiên ma thiếu chủ liền từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cười lạnh nói. Tốt, không nghĩ tới người hay là giải độc thánh thủ, nhưng vậy thì thế nào? Ta có thể thương ngươi một lần, liền có thể tổn thương ngươi vô số lần độc không chết ngươi, chảy máu cũng lưu chết ngươi. Thiên ma thiếu chủ giữ tợn cười lên, siêu một tiếng, Màu xanh sẫm thân thể liền ở tại chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, vô số màu xanh sẫm huyễn ảnh tại Tiêu Phàm bên người tuôn ra, từng cái tay cầm dao găm, liều lĩnh hướng Tiêu Phàm uy hiếp bộ vị cắt tới. Nhưng lần này, so với một lần trước huyễn ảnh càng nhiều, tốc độ càng nhanh, khí tức càng thêm ngang ngược. Tiêu Phàm hay là biện pháp cũ, tế ra vảy rồng kiếm trận, một một tướng những này huyễn ảnh chém giết. Sau một lát, lịch sử tái diễn, đinh một tiếng vang giòn qua đi. Thiên ma thiếu chủ bản tôn hiện thân, rời ra phải dùng kiếm, trong chấp nhoáng liền lấn đến tiêu phàm phụ cận, lại là đau đớn một hồi, lại là sườn phải bị cắt mở một đạo thật dài lỗ hồng. Bất quá lần này chảy ra đến, trực tiếp chính là máu tươi, mà tâm cỏ chi độc, đã đối tiêu phàm không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Nhưng lần này vết thương, lại so với lần trước càng sâu, trực tiếp cắt đến xương cốt. Ta cũng đã nói, vẹn vẹn chảy máu, cũng muốn mạng của ngươi. Lại đến thiên ma thiếu chủ căn bản liền không dung tiêu phàm có cơ hội thở dốc, thân thể nhoáng một cái, lại một lần nữa biến mất ở trong hư không. Thế là tình cảnh vừa nãy lần nữa tái diễn, mặt đối thiên ma thiếu chủ loại này đấu pháp, tiêu phàm tựa hồ cũng không có tốt hơn cách đối phó, chỉ có thể bị động phòng thủ. Mặc dù không ngừng thi triển thuấn di thuật, nhanh chóng thay đổi vị trí của mình, nhưng một chút tác dụng đều không có, như là thiên ma thiếu chủ mình lời nói, tại thiên ma trong ảo cảnh, hết thảy đều từ hắn làm chủ vô luận tiêu phàm như thế nào xê dịch né tránh hắn đều như bóng với hình kéo chặt lấy tiêu phàm bách biến huyễn ảnh tầng tầng lớp lớp liên tục không ngừng hướng tiêu phàm đánh tới suy lần này là trái eo thụ thương thiên ma thiếu chủ mỗi một lần xuất thủ đều tổn thương tại tiêu phàm lực phòng hộ yếu nhất uy hiếp bộ vị tiêu phàm ánh mắt nhưng như cũ rất bình tĩnh nhìn không ra bất kỳ lo nghĩ phẫn nộ chi ý chỉ lại yên lặng đem vết thương phong bế nhưng đến lần thứ ba về sau phải rồng giáp lại khó mà lần nữa phục hồi như cũ, mặc dù vẫn như cũ khép lại như lúc ban đầu, lại tại thụ thương bộ vị lưu lại một đạo màu xanh sẫm vết tích. Cùng cái khác khôi giáp khác biệt, phải rồng giáp linh tính 10 phần. Mấy lần sau khi bị thương, dao găm bên trên ma tâm cỏ chi độc cố nhiên không làm gì được tiêu phàm, lại tại một chút xíu ăn mòn vảy rồng giáp linh tính. Hắc hắc, người cái này giáp trụ cũng nhanh không được. Chờ nó triệt để sụp đổ thời điểm, chính là của người tận thế hàng lâm. Ta liền không tin, đơn chỉ bằng nhục thân người còn có thể đỡ nổi ta sóng biếc đao không hề nghi ngờ thiên ma thiếu chủ cũng phát hiện điểm này cười lạnh liên tục tiêu phàm luyện thể thuật mạnh hơn chỉ bằng vào nhục thân cũng tuyệt không có khả năng chống đỡ được hắn bản mệnh binh khí cái này sóng biếc đao nhìn qua không chút nào thu hút lại là thiên ma đạo chấn giáo chí bảo một trong tại hắn xác lập vì thiên ma tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhân tuyển thời điểm liền bị từ phủ khố bên trong trân trọng lấy ra giao đến trong tay hắn nhỏ lên trong lòng của hắn chi huyết luyện hóa thành bản mệnh binh khí thần binh thông linh còn có thật nhiều đại thần thông chưa từng kích phát ra tới thật sao tại không có cuối cùng thấy rõ ràng trước đó hết thảy cũng còn nói còn quá sớm tiêu phàm tay phải chậm rãi từ trái phần eo vị thu hồi lại từ tốn nói ngữ khí không có chút rung động nào mũ giáp che lấp lại hai mắt bình tĩnh như trước như trước tốt ngươi thật sự là con việt đã đun sôi mạnh miệng vậy liền cuối cùng thấy cái rốt cuộc đi Lần này, ta tuyệt sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Thiên Ma thiếu chủ thân thể nhoáng một cái, ngay trước Tiêu Phàm trước mặt, vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn. Trong nháy mắt liền huyễn hóa ra mấy chục đạo cái bóng tới. Đúng lúc này, một đạo trừ hào quang màu đỏ lấp lánh, càn khôn đỉnh từ Tiêu Phàm thể nội bắn ra, Tiêu Phàm tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh vào đến càn khôn đỉnh bên trong, trong khoảnh khắc trừ màu đỏ hỗn độn đồ án bay múa, tràn trề không gian chi lực dâng lên mà ra. Ừm, thiên ma thiếu chủ song mi có chút dương lên, tựa hồ đối với càn khôn đỉnh cảm thấy ngạc nhiên, bằng trực giác, liền có thể biết đây là một kiện chân chính trí chí bảo, xa so hắn trước kia thấy qua đa số phỏng chế thông huyền linh bảo khí thức muốn thuần khiết được nhiều. Còn không có cùng thiên ma thiếu chủ thấy rõ ràng, trừ màu đỏ hỗn độn đồ án đã đem tiêu phàm bao vây lại, xoay chậm chậm, tốc độ càng lúc càng nhanh, một lát sau, một tiếng vang nhỏ, trừ màu đỏ kén bạo liệt mà ra, trong đó tiêu phàm cũng đã không gặp tung tích không gian thuật hắc hắc nếu là tại địa phương khác không gian này thuật có lẽ còn có chút tác dụng nhưng ở ta thiên ma bên trong ảo cảnh cao minh đến đâu không gian thần thông đều vô dụng thiên ma thiếu chủ giống như là tự lẩm bẩm nói thân thể nhoáng một cái huyễn hóa ra mấy chục đạo cái bóng trong chớp nhoáng lại trở lại trong cơ thể của hắn đầy trời hư ảnh lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lập tức lông mày nhíu chặt trong mắt tinh quang lấp lóe thần niệm chi lực toàn lực vận chuyển hiển nhiên ngay tại dốc hết toàn lực lục soát tiêu phàm tung tích, không lâu sau đó, khóe miệng liền hiện lên một tia nhe răng cười đến, thân thể lại nhoáng một cái, liền tại biến mất tại chỗ không gặp. Mượn nhờ càn khôn đỉnh không gian chi lực, tiêu phàm nháy mắt đã chuyển rời đến trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Bằng trực giác, tiêu phàm liền biết, như trước vẫn là tại thiên ma trong ảo cảnh. Cái này thiên ma huyến cảnh khả năng thật như là thiên ma thiếu chủ nói như vậy, 10 điểm đặc biệt, cần thần niệm chi lực mạnh hơn hắn. Mới có thể phá giải mà lại không thể chỉ mạnh một chút xíu, nhất định phải mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Phàm thần niệm chi lực cực mạnh, cơ hồ tất cả cùng giai tu sĩ đều kém xa hắn thần niệm cường đại. Nhưng mà Thiên Ma thiếu chủ là một ngoại lệ, người này không hổ là Thiên Ma tông tương lai tông chủ người kế nhiệm, cũng không biết là thiên phú dị bẩm hay là ngày mai có một loại nào đó đặc biệt nó dư, thần niệm chi lực cũng là cực mạnh. Vậy mà không tại Tiêu Phàm phía dưới, cùng bình thường ngộ linh kỳ tu sĩ tướng so, đều khó phân trên dưới tiêu phàm vậy mà không cách nào tại thần niệm chi lực bên trên che lại hắn. Càn khôn đỉnh không gian thần thông, đều không có cách nào trực tiếp thoát ra cái này thiên ma huyễn cảnh. Bất quá tiêu phàm vào lúc này thì triển ra mạnh nhất không gian thuật, vì cũng không phải muốn phá trận mà đi, vẻn vẹn chỉ là muốn nhờ càn khôn đỉnh đến kiến tạo như thế một không gian riêng biệt, trong khoảng thời gian ngắn triệt để ngăn cách gian ngoài điều tra. Để thiên ma huyễn cảnh cũng vô pháp phát giác hắn ra tay. Thuấn Di vừa hoàn thành, tiêu phàm liền là lắc một cái ống tay áo, một mặt cổ phát hương đồng từ chữ vật vòng tay bên trong bắn ra chính là được từ vô cực môn tàng bảo các kính chiếu yêu thần mục tổ sư năm đó pháp bảo thành danh tiêu phàm không chút do dự cắn nát đầu lưới một ngụm máu tươi phun ra hóa thành một đoàn huyết vụ đem kính chiếu yêu bao khỏa trong đó chỉ bất quá trong nháy mắt kính chiếu yêu liền đem huyết vụ hấp thu sạch sẽ trên mặt kính dần hiện ra máu mịt mờ quang trạch lóe lên liền biến mất lập tức lại khôi phục không có chút rung động nào bộ dáng nhưng trong nháy mắt kính chiếu yêu khí tức liền cùng tiêu phàm bản thân khí tức hòa làm một thể. Lập tức chui vào hư giữa không chung không thấy bóng dáng. Tiêu phàm lấy càn khôn đỉnh không gian chi lực triệt để đem kính chiếu yêu bao vây lại, hoàn toàn ngăn cách ngoại giới điều tra chi lực. Vừa mới làm xong đây hết thảy, suy 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 nhẹ vang lên, liền liên tiếp vang lên, tiêu phàm vị trí không gian độc lập, lập tức bị cắt phải thất linh bát lạc, rốt cuộc chống đỡ không nổi, gào thét một tiếng, triệt để sụp đổ, hiện ra tiêu phàm thân ảnh tới trên trăm đạo mực bóng người màu xanh lục xuất hiện tại tiêu phàm chung quanh đem hắn bao bọc vây quanh hắc hắc tiêu đạo hiếu ta đã nói với ngươi rồi tại thiên ma trong ảo cảnh trừ phi ngươi thần niệm chi lực mạnh hơn ta nếu không vô luận cái dạng gì không gian thần thông phá trận thủ pháp đều là không dùng được ta nhất định có thể tìm tới ngươi trên trăm đạo mực bóng người màu xanh lục đồng thời phát ra cười lạnh thanh âm hoàn toàn không cách nào phân biệt cái kia mới là bản tôn tiêu phàm không nói hai lời lắc một cái ống tay áo, 108 chuôi vảy rồng kiếm nổi lên, xoay quanh bay múa, trong khoảnh khắc liền bố thành bên trong ba tầng ngoài vảy rồng kiếm trận, thanh kim sắc quang mang lấp lóe, lóa mắt sinh huy. Hừ hừ, hết biện pháp, liền để ngươi tốt tốt kiến thức một chút, cái gì là chân chính phân quang bắt ảnh, thiên ma bách biến. Thấy rõ ràng, quát lạnh âm thanh bên trong, trên trăm đạo mực bóng người màu xanh lục đồng loạt hướng về kiếm trận phóng đi. Phụt phụt phụt, binh khí giao kích thanh âm, như là chân châu rơi bàn, liên miên bất tuyệt vang lên. Lần này, vảy rồng kiếm chém ra, vậy mà không có giống trước mấy lần như thế, đem huyễn ảnh chém thành mảnh vỡ, mỗi một bóng người, đều nâng cao giao găm, cùng vảy rồng kiếm cứng đối cứng thực sự giao chiến, trong lúc nhất thời, đánh túi bụi. Nhưng dạng này kịch chiến, vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Âm vang một tiếng, tầng ngoài cùng 36 chuôi vảy rồng kiếm tứ tán bay múa, lại là bị ngạnh sinh sinh công phá. Quan trọng trước mắt, thiên ma bách biến mỗi biến đổi, đều có thể phát huy ra cường hãn chiến lực. Không hổ là thiên ma tông áp đáy hòm tuyệt kỹ. Phụt phụt phụt, ngay sau đó, trên dưới 100 nói mực bóng người màu xanh lục lại cùng tầng thứ hai vảy rồng kiếm trận phát sinh kịch chiến. Sau một lát, tầng thứ hai vảy rồng kiếm trận lại bị công phá. Trên dưới 100 nói mực bóng người màu xanh lục nháy mắt liền bước đến ở giữa nhất tầng kiếm trận trước đó. 36 chuôi vảy rồng đoàn kiếm xếp thành một vòng tròn, chăm chú hộ vệ lấy tiêu phàm. Giết, mực bóng người màu xanh lục đồng loạt kêu lên bổ nhào mà trước, ngay tại cuối cùng kịch liệt giao chiến thời điểm, lúc trước tứ tán bay dương 72 chuôi vảy rồng kiếm, lần nữa từ trong hư không nổi lên, trên lưỡi kiếm quang hoa nhấp nháy. Chảm, tiêu phàm cũng là một tiếng quát lớn, thanh kim sắc quang mang bùng lên, 108 chuôi vảy rồng kiếm gào thét lên hướng trên dưới 100 nói mực bóng người màu xanh lục tật chảm mà đi. Sau đó, khiến người giật mình một màn phát sinh, vảy rồng kiếm chuẩn xác không sai lầm chém chúng mỗi một bóng người. Lại đã chưa phát sinh tiếng sắt thép va chạm, cũng không có giống dĩ vãng đồng dạng, hư ảnh lên tiếng trả lời mà nát. Mà là từ mực bóng người màu xanh lục thân thể ở giữa xuyên qua, thật giống như cái này trên dưới 100 nói mực bóng người màu xanh lục nháy mắt liền biến thành hư vô. Vảy rồng kiếm trận mạnh nhất tất sát kỹ, tất cả đều chạm tại không chung. Sau một khắc, trên dưới 100 nói mực bóng người màu xanh lục, đã xuyên qua tầng thứ ba kiếm trận. Đem tiêu phàm bao quanh vây quanh ở chính giữa, cách tiêu phàm bất quá hai ba trượng xa. Người biết không, thiên ma bách biến hấp dẫn người ta nhất, cũng là nhất làm cho người nhìn không thấu, chính là ngay cả ta chính mình cũng không biết, đến cùng có thể biến ảo ra bao nhiêu khiến người khó có thể tin thủ đoạn thần thông tới. Người vĩnh viễn cũng không biết, hắn rơi biến đổi là cái gì. Đây mới là thiên ma bách biến thật vậy, trên dưới 100 đạo nhân ảnh yên lặng nhìn qua tiêu phàm, trong mắt lóng lánh vô so ánh mắt tham lam, thật giống như mãnh thú đang quan sát sắp rơi trong cửa vào con mồi, không ngừng rũi ra huyết hồng đầu lưỡi, liếm láp bên miệng. Cho nên, Chết tại dạng này tuyệt kỹ phía dưới, người hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh, vô cực trung hưng, chú định chỉ là phù dung sớm nở tối tàn trò cười. Chịu chết đi, trên dưới 100 đạo nhân ảnh đồng loạt cười khăng khặc quái dị, đồng loạt dơ lên trong tay màu xanh sẫm đoản đao, bỗng nhiên hướng tiêu phàm đánh tới. Trên dưới 100 người, trên dưới 100 chuôi đao. Dù coi như tiêu phàm có ba đầu sáu tay, cũng chống đỡ không đến. Đúng lúc này, tiêu phàm con mắt khẽ híp một cái. Đỉnh đầu hư không, vô thanh vô tức vỡ ra tới. Một mặt cổ phát hương đồng, nổi lên, trên dưới 100 nói mực bóng người màu xanh lục, đã giết tới tiêu phàm phụ cận, cơ hồ cái mũi đối cái mũi, con mắt đối với con mắt. Xoát, kính chiếu yêu bên trong một đạo kim sắc cột sáng, bắn ra. Mãnh chiếu vào một bóng người phía trên, thật giống như tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bị theo rừng khóa, ngay tại mãnh nhào tới trên dưới 100 nói mực bóng người màu xanh lục nháy mắt đều định lại ở đó, phảng phất thời gian đột nhiên đình chỉ. Ngay sau đó, trên dưới 100 nói mực bóng người màu xanh lục đồng loạt vỡ ra, hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán ở trong hư không, chỉ còn lại có cuối cùng một bóng người, chính là bị kính chiếu yêu bình tĩnh chiếu ở kia một đạo trong tay nắm thật chặt sóng biết đao, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm đỉnh đầu cổ pháp hương đồng, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Không hề nghi ngờ, đây mới là hắn bản tôn, đây là pháp bảo gì? Chốc lát, Thiên Ma thiếu chủ kêu lên, món pháp bảo này không những ở trên dưới 100 đạo ảo ảnh bên trong chuẩn xác không sai lầm nhận ra hắn bản tôn, mà lại có cực mạnh ngũ hành cấm chế chi lực. Mặc dù chỉ cần hơi cho hắn một chút thời gian, liền có thể tránh thoát mà ra. Nhưng là rất hiển nhiên, tiêu phàm căn bản không có ý định cho hắn thời gian này. Kính chiếu yêu, tiêu phàm từ tốn nói. Sau đó, một trường đánh ra, trong chốc lát cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc. Long tượng nặng tay, ngộ linh kỳ trở xuống, vô luận là ai, cũng không thể không che không đậy chính diện ngạnh giang long tượng nặng tay một kích. Dù coi như mạnh như thiên ma thiếu chủ, cũng giống như vậy. Cự lực lâm thể thời điểm, thiên ma thiếu chủ con ngươi, bỗng dưng phóng đại. Sau đó, cả người liền phảng phất pháo hoa nở rộ, triệt để vỡ ra, hóa thành vô tận huyết phú, giữa trời vẩy xuống. Thiên ma thiếu chủ bạo thể nháy mắt, toàn bộ thiên ma huyến cảnh lập tức sụp đổ. Xung quanh trong vòng hơn 10 dặm tình hình, đều bạo lộ ra. Chính ma hai đạo cao thủ, phân tán tại bốn phía, chính tại kịch liệt giao chiến. Bọn hắn vị trí, đúng là ở bên trong trên hồ, bất quá khoảng cách kia cao vút trong mây cự tháp, còn có mấy trăm bên trong xa. Bọn hắn tại thiên ma trong ảo cảnh nhìn thấy hết thảy, đều chỉ là ảo giác mà thôi. Đã cự tháp là bạch vân thành hộ thành đại trận trận nhãn, thiên ma thiếu chủ tuyệt không có khả năng thật để bọn hắn sát lại gần như vậy. Nguyên bản đoàn người ngay tại kịch chiến, bỗng nhiên ở giữa, thiên ma huyễn cảnh sụp đổ, đều không tự chủ được ngừng tay, hướng bên này nhìn sang. Sau đó, liền thấy đầy trời mưa máu, cùng đứng tại huyết vũ một bên, người mặc vải rồng giáp tiêu phàm. Thiên ma thiếu chủ, lại không thấy bóng dáng, mọi người không khỏi mắt chừng miệng kết. Mặc dù không có tận mắt thấy thiên ma thiếu chủ bị tiêu phàm một trưởng oanh thành bột mịn, nhưng tất cả mọi người là thân kinh bách chiến lão giang hồ, tình hình này vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Thiên ma thiếu chủ bất tử, thiên ma huyễn cảnh là sẽ không sụp đổ. Chỉ là, ma nhân nhóm vô luận như thế nào đều không thể tin được thiên ma thiếu chủ vậy mà chết phải biết thiên ma thiếu chủ là công nhận thất giả giới đại ma tôn thứ nhất rất nhiều người đều trực tiếp đem hắn cùng ngộ linh kỳ lão tổ đánh đồng ai ngờ lại ở đây chết tại một tên toa ma giới cùng giai tu sĩ thủ hạ xoát cơ hồ là cùng một thời gian tất cả ma nhân đều không hẹn mà cùng hướng phương xa độn đi nháy mắt tụ tập lại với nhau gắt gao tiếp cận tiêu phàm lại là phẫn nộ lại là hoảng sợ Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều càng hiểu hơn thiên ma thiếu chủ thực lực, mà bây giờ, thiên ma thiếu chủ lại bị Tiêu Phàm diệt sát, vậy liền mang ý nghĩa, Tiêu Phàm thực lực so thiên ma thiếu chủ càng mạnh. Đối mặt dạng này một vị biến thái cường nhân, vậy vẫn là cách xa điểm tốt. Đối với phổ thông cùng giai đại ma tôn, thiên ma thiếu chủ cơ hồ có miểu sát năng lực. Xoát trừ Cửu Trần Tuyết Băng bọn người, lập tức cũng đến Tiêu Phàm bên người, lại là từng cái vui vô cùng. Huynh đệ, xử lý cái kia hỗn đản rồi. Trừ cử vừa mừng vừa sợ, kêu lên, ngân bào bên trên tung tóe lấy lốm đốm lấm tấm vết máu, cũng không biết là máu của địch nhân hay là mình máu, bất quá từ khí tức bên trên nhìn, người người mang thương, trong đó tự nhiên là lấy Hoàng Tuyền thiếu quân thương thế nặng nhất. Mấy người khác còn tốt, dù sao Thiên Ma thiếu chủ cho những cái kia ma tôn chỉ lệnh rất rõ ràng, chỉ cần cuốn lấy bọn hắn là được. Vậy liền ai đều sẽ không coi là thật liều mạng, chờ lấy Thiên Ma thiếu chủ từng cái đem bọn hắn đều thu thập, chẳng phải là tốt? Âu Dương Thiên lập tức nói, tiêu huynh, nơi thị phi không nên ở lâu, chúng ta hay là mau mau rời đi nơi đây vi diệu thiên ma thiếu chủ đã diệt, lúc này không đi, chờ đến khi nào. Hoàng tuyền thiếu quân hừ lạnh một tiếng, nói, đã đến nơi này, khẳng định phải phá trận về sau mới đi, không phải, chẳng phải là một chuyến tay không. Hắn thụ thương nặng nhất, phá trận khôi lỗi cùng năm đầu Nguyên Anh kỳ khôi lỗi đều bị hủy diệt, có thể nói là tổn thất nặng nề, nếu như cứ như vậy bỏ trốn mất dạng, trong lòng là gì chờ biệt khuất đúng vậy trước phá mất trận nhãn lại nói dạng này kiên quyết tự nhiên là trần tuyết băng nàng cũng biệt khuất đến kịch liệt không có thấy tận mắt đến tiêu phàm đánh nổ cái kia hỗn đản trong đầu luôn luôn khó chịu tiêu phàm lại thần sắc nghiêm trọng song mi nhíu chặt không rên một tiếng huynh đệ làm sao rồi có gì không ổn sao trừ cửu lập tức phát giác không đúng lập tức hỏi tiêu phàm lắc đầu thấp giọng nói người kia không chết còn sống mọi người nghe vậy giật nảy cả mình vội vàng nghiêng đầu nhìn chung quanh, nghĩ muốn tìm Thiên Ma thiếu chủ tung tích, làm sao có thể, trừ cửu mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, cái này đầy trời huyết nhục, chẳng lẽ là giả, rõ ràng Thiên Ma thiếu chủ cả người đều bị đánh nổ, sao có thể có thể còn sống. Ta không thấy hắn nguyên thần, mà lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, khí tức của hắn vẫn đang. Đồng thời Y Nguyên rất cường đại tiêu phàm nhẹ nói, Âu Dương Thiên sắc mặt đại biến, lúc này nói, vậy chúng ta còn lề mề cái gì? Tam thập lục kế tẩu vi thượng, hừ, Thiên Ma đạo là có Thiên Ma Niết Bàn mà nói, đợi ta thu những này tinh huyết, nhìn hắn còn thế nào tác quái. Cửu Âm thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, vỗ bên hông treo lấy chữ vật vòng tay. Một cái đỏ chót hồ lô bắn ra, Cửu Âm thiếu chủ một tay lấy hồ lô bắt lấy, nhún người nhảy lên, đi tới hư không bên trên. Đảo ngược hồ lô, nhắm ngay kia tính tính huyền phù ở giữa không trung mưa máu. Miệng lẩm bẩm, liền muốn cách làm từ thiên ma thiếu chủ lúc trước ngôn từ bên trong có thể nghe được, cửu âm truyền thừa tựa hồ cùng thiên ma truyền thừa có phần có chỗ giống nhau, thậm chí có khả năng hệ ra đồng nguyên. Bởi vì phân đà hai cái khác biệt sao diện, nhiều năm như vậy lưu truyền tới nay, tự nhiên liền có khác nhau rất lớn. Bất quá cửu âm thiếu chủ đối thiên ma đạo công pháp truyền thừa, vẫn như cũng là quen thuộc nhất. Thật chẳng lẽ có niết bàn tái sinh chi pháp, đúng lúc này, kia đầy trời tính tính huyền phù mưa máu, bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, cực nhanh hướng trung ương tụ tập mà đi. Mà cửu âm thiếu chủ cũng vào lúc này cách làm hoàn tất, miệng hồ lô thả ra một cỗ màu ngà sữa khí thể, lập tức hình thành một cái vòng xoáy, trong nháy mắt liền biến thành kính trượng lớn nhỏ, không ngừng xoay tròn lấy, phát ra to lớn hấp lực, muốn đem đầy trời huyết vũ đều hấp thu đi vào. Đột nhiên, trong huyết vũ một đạo màu xanh sấm quang mang nổi lên, quang mang lóa mắt, chính là thiên ma thiếu chủ chuôi này bản mệnh binh khí sóng biết đao. Không tốt, cơ hồ là đồng thời, cử âm thiếu chủ cũng cảm nhận được kia cỗ mãnh liệt tựa là hủy diệt khí tức, trong lòng thầm kêu một tiếng, liền muốn bước ra mà đi, nhưng như cũ chậm một bước. Chỉ thấy sóng biếc đao bỗng nhiên nhảy một cái, hóa thành một đạo mực tia chớp màu xanh lục, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai hướng cửu âm thiếu chủ kích bắn đi. Cửu âm thiếu chủ thân thể lắc một cái, ba điểm hắc tinh bay nhanh mà ra, hướng sóng biếc đao vào tới. Suy 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 cửu âm thiếu chủ thả ra ba điểm hắc tinh cố nhiên bất phàm, lại hoàn toàn không phải sóng biếc đao chi địch, trong khoảnh khắc liền bị sóng biếc đao đánh chúng vỡ nát cửu âm thiếu chủ lại không kịp thi triển thần thông khác, sóng biếc đao liền lóe lên đến phụ cận, hung hăng chém chúng đỏ chót hồ lô. Oanh một tiếng, đỏ chót hồ lô lăng không nổ tung, cửu âm thiếu chủ giận mắng một tiếng, thân thể về sau lóe lên, mới hiểm mà lại hiểm tránh ra. Sóng biếc đao một kích thành công, cũng không truy sát, ở giữa không chung một cái lượn vòng, nhanh chóng thu về. Ngay tại cái này điện quang thạch hỏa nháy mắt, đầy trời huyết vũ đã tụ tập cùng một chỗ, một đạo phai mở bóng người, Dần dần tại huyết phú bên trong ngưng tụ mà ra. Nhanh, thừa dịp hắn vẫn chưa hoàn thành biến thân, hủy đi hắn. Không phải hắn sẽ trở nên càng mạnh, Cửu Âm thiếu chủ không kịp thương tiếc pháp bảo của mình, vội vã kêu to, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đan sen thần sắc. Soát không đám người có động tác gì, đầy trời pháp bảo binh khí liền bay tới, mặc kệ 3721, hướng mọi người tấn công mạnh mà hạ. Lại là tránh ra thật xa những cái kia ma nhân, rốt cục lấy lại tinh thần, không chút do dự xuất thủ. Thiên Ma thiếu chủ thế mà không chết, ngay tại Niết bàn trùng sinh. Nếu là lúc này tất cả mọi người làm rùa đen rút đầu, ngồi yên không lý đến. Ngày sau Thiên Ma đạo tổ truy cứu tới, lại như thế nào bàn giao? Tại thất dạ giới, ai có thể xứng đáng Thiên Ma đạo tổ lôi đình chi nộ? Biết rõ tiêu phàm lợi hại, cũng chỉ có thể kiên trì xuất thủ. Trước ngăn trở bọn hắn tận lực vì Thiên Ma thiếu chủ tranh thủ thời gian. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, trừ cửu bọn người nhao nhao xuất thủ. Trong lúc nhất thời không trung binh khí bắn ra bốn phía, pháp bảo bay loạn, đánh túi bụi. Duy chỉ có tiêu phàm không nhúc nhích, gắt gao tiếp cận huyết phố bên trong ngưng tụ mà ra cái bóng mở kia. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, hư ảnh liền trở nên ngưng kết dày đặc, lại một cái trước mắt, liền hiện ra thiên ma thiếu chủ bộ dáng, vẫn như cũ là màu xanh sẫm da thịt, dáng người 10 điểm cao lớn. Chỉ là trên thân nhiều một cỗ khó tả mùi máu tươi, xông vào mũi, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Dù coi như hắn hiện đang xuất thủ, cũng đã không kịp, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thiên ma thiếu chủ đã phục sinh khí tức thậm chí so lúc trước còn muốn càng mạnh ba phân kia huyết tinh chi khí làm người ta trong lòng kìm lòng không đặng có chút phát mao tất cả dừng tay bất ngờ sau khi trùng sinh thiên ma thiếu chủ giống to một tiếng tựa như chín ngày kinh lôi chấn người màng nhĩ ông ông tác hưởng ma nhân nhóm một trận luống cuống tay chân đem binh khí cùng pháp bảo thu về song song đứng tại thiên ma thiếu chủ sau lưng từng cái ngưng thần đề phòng trừ cử mấy người cũng một cách tự nhiên hướng tiêu phàm dựa vào, sáu người đứng sóng vai. Thiên ma huyến cảnh đã phá, phe này kịch đấu, lập tức kinh động trong thành ma quân, lập tức tiếng kẻn ô ô vang lên. Trong thành khắp nơi tinh kỳ phấp phới, từng đội từng đội ma quân từ các nơi tuôn ra sắp xuất hiện đến, tạo thành trận thế, hướng bên này cuồn cuộn mà tới. Mấy chục đạo độn quang càng là kích xạ mà tới, đứng tại thiên ma thiếu chủ phía sau, đến những người này, không thể nghi ngờ đều là nguyên anh kỳ trở lên cao dai ma nhân từng cái tiếp cận tiêu phàm cùng sáu người, như lâm đại địch. Đối đây hết thảy, thiên ma thiếu chủ thoáng như chưa tỉnh, trừng lớn một đôi như chuông đồng con mắt. Chỉ là gắt gao tiếp cận tiêu phàm, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn hận hận nói. Rất tốt, họ tiêu, là ta khinh thường ngươi, không nghĩ tới ngươi thật là có chút manh mối. Cũng dám hủy ta bản tôn nhục thân, ngươi lá gan coi là thật không tiểu ha ha, các hạ nói chuyện, có thể hay không không muốn như thế tự cho là đúng. Tiếp lời chính là trừ cửu, mặt mũi tràn đầy khó chịu chi sắc nói đến ngươi ghê gớm cỡ nào như từ thất dạ giới chạy đến chúng ta toa ma giới đến làm sằng làm bậy thật giống như hai chúng ta còn không dám giết ngươi rồi thứ đồ gì nói hay lắm các ngươi dám đến chúng ta liền dám giết không cần suy nghĩ lập tức lớn tiếng gọi tốt tự nhiên là tính tình so trừ cửu còn muốn táo bạo tuyết tiên tử tiêu phàm liền cười cửu ca cùng tuyết tiên tử nói đến cho dù tốt cũng không có các hạ đã dám đến chúng ta liền dám giết hảo hảo rất tốt Bổn thiếu chủ trước kia còn muốn lưu các ngươi một cái mạng, đã các ngươi muốn tự tìm đường chết, vậy bản tọa liền thành toàn các ngươi. Thiên ma thiếu chủ giận tím mặt, kêu lên. Thiên ma biến thân theo một tiếng này quát lớn, nguyên bản xanh thẳm bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, vô số huyết phân lăn lộn mà ra, mỗi một đóa huyết phân bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa vô biên vô hạn ma khí, lấy thiên ma thiếu chủ làm trung tâm cuồn cuộn tụ đến trên trời cao, biện tránh lôi minh phảng phất toàn bộ bầu trời đều tại chân áp mà hạ nguyên bản đứng tại phía sau hắn đông đảo ma nhân, chịu không được cái này cường đại uy áp, liên tục không ngừng hướng phương xa kích xạ mà đi, nhao nhao tránh né phải xa xa, trừng to mắt nhìn hướng bên này, lại là hoảng sợ lại là hưng phấn. Đã sớm nghe nói qua, thiên ma biến thân là thiên ma đạo vô thượng thần thông, từ trước chỉ có tông chủ cùng đại trưởng lão kế nhiệm nhân tuyển, mới có tư cách tu luyện. Thậm chí sau thiên ma bách biến còn muốn thần bí, hoặc là... Thiên ma biến thân căn bản chính là thiên ma bách biến bên trong thâm ảo nhất một bộ phân, trong truyền thuyết, chính là thiên ma bách biến trung cực biến hóa. Vô luận là ai, chỉ cần kích phát thiên ma biến thân, nháy mắt liền có thể bộc phát ra mạnh nhất trung cực chiến lực. Những này ma nhân, cũng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến đến thiên ma biến thân. Chỉ thấy cuồn cuộn huyết vân, hội tụ đến thiên ma thiếu chủ đỉnh đầu, từng đạo tơ máu, từ huyết vân bên trong chút xuống, liên tiếp đến thiên ma thiếu chủ trên thân, phảng phất có vô tận ma khí, ngay tại hướng thiên ma thiếu chủ thể nội quán chú. Thiên ma thiếu chủ cắn chặt hàm răng, phát ra cực kỳ thống khổ gầm nhẹ thanh âm, toàn thân đều đang không ngừng nhẹ nhàng run rẩy. Không thể nghi ngờ, hắn cũng ngay tại chịu đựng lấy không phải người thống khổ tra tấn. Mà thân thể của hắn, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng tấc từng tấc cao lớn, từng tấc từng tấc dài tráng. Trong chốc lát, thiên ma thiếu chủ liền hóa thân thành cao hơn 10 trượng cử đại ma thần, khuôn mặt cũng phát sinh rất biến hóa rõ ràng, mắt như đồng linh, miệng như máu bồn, hai viên thật dài răng nanh, duỗi ra miệng bên ngoài, ngón tay trở nên cực kỳ bén nhọn, tựa như dã thú móng vuốt. Tiếng sét đánh âm thanh, không trung huyết phân chút xuống mà khí tốc độ càng nhanh. A, à, một tiếng thống khổ vạn phần kêu to, trước mắt mọi người một hoa, chỉ thấy xa xa cửa đại ma thần, bỗng nhiên liền biến thành ba đầu sáu tay bộ dáng, chỉ bất quá tả hữu thêm ra hai cái đầu, có chút mơ hồ không rõ, ở vào khoảng giữa thực thể cùng hư ảnh ở giữa, sáu cánh tay lại rất chân thực, mỗi cái trong tay đều cầm một kiện khác biệt binh khí ba đầu sáu tay, thiên ma pháp tướng, cửu âm thiếu chủ há to miệng, thì thào kêu lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Audio điện tử võ tấn bền Cái này thiên ma pháp tướng là cái thứ quỷ gì, chết như thế nào còn có thể tái sinh, trừ cửu tiếp cận quái vật kia, hầm hừ nói, nói đến, cửu ca cũng là nhất quán nhiều bức hống hống, nhất là trở về thái thượng tông về sau, tông môn đem hết toàn lực vì hắn cường hóa năng lực, hôm nay tình hình như vậy, thật đúng là rất hít đụng phải. Cái này thiên ma thiếu chủ cường hãn đến biến thái cũng liền thôi, rõ ràng bị tiêu phàm đánh nổ, lại lại sinh ra, đều kêu cái gì sự tình. Thiên ma pháp tướng là thiên ma thứ hai nhục thân, so thứ nhất nhục thân còn cường đại hơn, chỉ có thứ nhất nhục thân bị hủy diệt về sau, mới có thể ngưng tụ ra thứ hai nhục thân tới cửu âm thiếu chủ thuận miệng đáp, đối thiên ma truyền thừa rất tinh tường. Trần Tuyết Băng khẽ nói, nói như vậy, hắn vì cái gì không sớm một chút đem cái kia thứ nhất nhục thân hủy đi. Mặc dù đối diện thiên ma thiếu chủ khí thế ép người, nghe Tuyết Tiên tử lời này, Tiêu Phàm cùng người vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Dù coi như thứ hai nhục thân so thứ nhất nhục thân càng cường đại, cũng không ai sẽ tận lực đi đem thứ nhất nhục thân hủy đi a, à, có một lần niết bàn cơ hội sống lại, chẳng khác nào nhiều một cái mạng, ai sẽ vô duyên vô cớ đem cái này thêm ra một cái mạng lung tung tiêu hao hết. Lại nói, nghịch thiên như vậy công pháp, bình thường đều sẽ có trọng đại thiếu hụt. Thế gian vạn vật, liền không có hoàn mỹ vô khuyết. Từ thiên ma thiếu chủ điên cuồng ánh mắt liền có thể nhìn ra được, cái này thiên ma pháp tướng ngưng tụ, sợ rằng sẽ tạo thành thần hồn tổn thương, mà lại sau đó chưa chắc có thể rất dễ dàng liền khôi phục. Quả nhiên, cử âm thiếu chủ nói tiếp, bình thường đến nói, chỉ có ngộ linh kỳ lão tổ mới có thể ngưng tụ ra thiên ma pháp tướng, chưa từng nghe nói nguyên anh kỳ cũng có thể. Thần hồn căn bản là chịu không được như thế niết bàn trùng sinh thời điểm áp lực thật lớn. Mọi người nhìn chằm chằm thiên ma thiếu chủ, ai cũng không tiếp tục lên tiếng. Thiên ma thiếu chủ đặc biệt, tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, người này tuyệt không tầm thường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ có thể so sánh, nói hắn một chân đã đạp tiến vào hiểu linh kỳ. Tuyệt đối không người phản bác, một cái giao diện bên trong, luôn có như vậy một hai cái thậm chí là ba năm cái đặc biệt kiệt xuất thiên tài. Suốt cục, đầy trời huyết phân bên trong chút xuống huyết tuyến từng cây đứt gãy, thiên ma pháp tướng thể bên trong ẩn chứa ma khí, cũng đã đạt đến tại cực hạn, toàn bộ thân hình đều tăng vọt. Cơ bắp từng cục, tựa như lúc nào cũng có thể bộc phát ra siêu cường sức chiến đấu tới. Sáu tay đủ dương, sáu binh khí đồng thời dơ lên. Các ngươi những này sâu kiến, một cái cũng đừng hòng chạy mất. Thiên ma thiếu chủ cười lạnh nói, trong mắt mang trên mặt rõ ràng điên cuồng chi ý. Tiêu phàm cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, các hạ không khỏi quá tự đại, ta có thể giết ngươi một lần. Liền có thể giết ngươi hai lần, cự linh biến thân, theo cái này âm thanh quát lớn, tiêu phàm toàn thân khớp xương ba ba rung động, nguyên bản thon thả thẳng tắp, hơi có vẻ thon gầy thân thể, bỗng nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt, cũng hóa thành thân cao 10 trượng ma thần, một cỗ mãnh liệt viễn cổ man hoang khí tức, thấu thể mà ra. Theo tiêu phàm cảnh giới nhiều lần tinh tiến vào, cùng vô cực long tượng công tăng thêm, cái này cự linh biến thân sớm đã tu luyện tới cảnh giới trí cao. Xa không phải ngày xưa vừa mới luyện thành lúc có thể so sánh, bây giờ toàn lực thi triển, khí thế chi thịnh, không chút nào tại thiên ma pháp tướng phía dưới thanh kim sắc phẩy rồng xoay quanh bay múa thoáng qua liền đem hắn toàn thân trên dưới đều bao vây lại một đỉnh thanh kim sắc mũ giáp từ trên trời giáng xuống đoan đoan chính chính đội ở trên đầu chỉ còn lại có con mắt cái mũi miệng lưu tại bên ngoài cổ tay khẽ đảo hào quang màu đỏ sậm lấp lánh hẹp dài viêm linh chi nhận đã nắm trong tay mũi đao nghiêng nghiêng chỉ hướng phía dưới lộ ra một cỗ biến thái yêu dị chi khí hào tiểu tử dám cùng ta cứng đối cứng thiên ma pháp tướng trong mắt bắn ra lại là phẫn nộ lại là ánh mắt hưng phấn càng nhiều thì là khó mà che giấu điên cuồng. Tiêu phàm lạnh lùng nói, các hạ thiên ma biến thân, xem ra tựa hồ rất thần kỳ, kỳ thật cũng bất quá chỉ là cậy vào nhục thân cường hoành mà thôi, nói trắng ra chính là chuyện như vậy. Tiêu mỗ hàng ngày không tin cái này ta, có bản lĩnh một mực xuất ra, rất tốt, ta cái thứ nhất trước hết là giết ngươi. Thiên ma pháp tướng ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, lập tức núi minh cốc ứng, phong vân biến sắc, chấn động cửu thiên thập địa. Dưới chân khẽ động, khổng lồ vô song thân thể như là mũi tên, hướng tiêu phàm kích xạ mà tới. Đứng ngoài quan sát mọi người, từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cự nhân bọn hắn không phải không gặp qua, thân pháp nhanh cũng không phải chưa thấy qua, nhưng thân pháp nhanh như vậy linh như vậy động cự nhân, lại thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Còn lại là một tên ba đầu sáu tay cự linh thiên ma, tay cầm sáu binh khí, điên cuồng đánh tới. Tiêu phàm thân thể có chút khom người, song tay nắm chặt viêm linh chi nhận, miệng bên trong phát ra một tiếng gầm nhẹ, cũng là siêu một tiếng, đón thiên ma pháp tướng sông lên phía trước. Màu đỏ sẫm viêm linh chi nhận, nháy mắt liệt diễm bốc hơi, lại lập tức chuyển biến làm màu lam nhạt, thật dài cơ hồ trong suốt màu lam nhạt đau mang, từ mũi nhọn bên trên bắn ra, những nơi đi qua, khắp thiên vân màu đều hóa thành hư không, trong chốc lát bị nhiệt độ cực kỳ cao chỗ khí hóa. Oanh, trong nháy mắt, hai tên cự nhân liền đụng vào nhau. Đây không phải hai người đụng nhau phát ra thanh âm, mà là hai người mang theo siêu cường khí lưu đụng vào nhau phát ra tiếng vang lập tức, binh khí giao kích chỉ tiếng vang lên, thiên ma pháp tướng sáu cánh tay như trong chóng chuyển động, sáu binh khí như mưa rơi hướng tiêu phàm đập xuống. Dù là người đứng xem đều đều là nguyên anh kỳ cao thủ, thậm chí hơn 10 vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng rất khó nhìn rõ ràng cái này sáu binh khí xu thế, chỉ có thể cảm ứng được kia khí thức cường đại, đập vào mặt, ép tới người ngay cả khí đều không kịp thở. Cùng giai tu sĩ mà có thể tạo thành dạng này áp bách, mọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc phanh 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 liên tục ba tiếng âm thanh ầm ý. Mỗi một cái đều giống như trực tiếp nện tại chúng nhân trong lòng phía trên, chấn động đến phanh phanh loạn chiến. Trừ cử bọn người càng là sắc mặt đại biến. Đây rõ ràng chính là trọng binh lưỡi đao nện ở khôi giáp bên trên phát ra trầm đục thanh âm. Ngay sau đó, oa một tiếng, tiêu phàm há miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Quan chiến ma nhân trận doanh, lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Giao thủ hiệp thứ nhất, tiêu phàm liền trọng thương thổ huyết thiên ma thiếu chủ toàn thắng, nhưng mà sự thật chứng minh, bọn hắn cao hứng còn quá sớm chút. Theo sát phía sau, chính là thiên ma thiếu chủ âm thanh trấn khắp nơi cuồng hống. Phốc, một đầu mang máu cánh tay, phóng lên tận trời, trong tay còn nắm thật chặt một đầu nặng nề roi sắt, cũng đã cùng thân thể của mình tách rời, bay thẳng bên trên giữa không chung. Hai đạo quấn giao cùng một chỗ to lớn bóng người, trong chấp nhoáng hướng hai bên kích bắn đi. Lập tức liền kéo dài khoảng cách, trọn vẹn bay ra vài chục trượt, tiêu phàm mới thân thể ưỡn lên, đứng vững bước chân, miệng hơi mở, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người có thể rõ ràng mà nhìn thấy, phải rồng rác phần lưng. Có ba khu vết lõm, nếu không phải tiêu phàm kích phát cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt hai đại thiên phú thần thông, dù coi như có phải rồng rác hộ thể, cái này ba lần cũng đủ làm cho hắn đứt gân gãy xương, lập tức mất mạng. Trừ cửu bọn người thấy thế, đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên ma thiếu chủ như thế cường hãn, hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài, tiêu phàm đã là bọn hắn hôm nay phải chăng có thể bình yên rời đi duy nhất trông cậy vào. Tiêu phàm nếu là chiến bại, toàn quân bị diệt liền thành kết cục đã định, thiên ma thiếu chủ lý trí vẫn còn tồn tại thời điểm, muốn mang thiếu chủ lấy khiến tông môn, có lẽ đoàn người còn có một chút hy vọng sống, nhưng bây giờ thiên ma thiếu chủ rõ ràng đã lâm vào trong biên cuồng, chỉ sợ sẽ không hạ thủ lưu tình. Bất quá, tiêu phàm cố nhiên bị thương nặng, bên kia toa thiên ma thiếu chủ tình hình cũng chưa chắc mạnh hơn hắn tới nơi nào đi ba đầu sáu tay biến thành ba đầu năm cánh tay bên trái một cái cánh tay đủ khuỳu tay mà đứt chỗ miệng vết thương một mảnh đen nhánh mùi xú khí khí bốn phía vậy mà là bị nhiệt độ cao trực tiếp phong bế vết thương thiên ma thiếu chủ quay đầu nhìn mình tay cụt ánh mắt lóe lên một vòng cuồng nộ chi ý thiên ma pháp tướng có không thể tưởng tượng nổi niết bàn trùng sinh thần thông dạng này trình độ tứ chi tổn thương Cơ hồ sẽ không đối thiên ma pháp tướng tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, cánh tay một đoạn, trong nháy mắt liền có thể trùng sinh một đầu mới cánh tay ra, lại không chút nào ảnh hưởng đến pháp tướng sức chiến đấu. Nhưng là, Tiêu Phàm lại dùng tinh viêm thần binh triệt để phá hủy thiên ma pháp tướng niết bàn chi lực. Áp đặt đoạn cánh tay của hắn, viêm linh chi nhận bên trên bổ sung tinh viêm chi lực, lập tức đem chỗ miệng vết thương kinh mạch huyết nhục đốt cháy khét, triệt để giết hết sinh cơ, mặc ngươi nặng sinh chi lực mạnh hơn, cũng một chút tác dụng đều không có cho ngươi cắt một đao còn muốn dùng nung đỏ bàn ủi bỏng một chút cái này vô cực môn trưởng giáo chân nhân nhìn qua ra vẻ đạo mạo bên trong thật đúng là chỗ này ba hỏng a tiểu tặc giết ngươi mắt thấy tay cụt không cách nào tái sinh thiên ma thiếu chủ cuồng nộ đến cực điểm ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng dưới chân khẽ động năm cánh tay vung vẩy bổ nhào mà trước lực lượng hủy diệt dâng lên mà ra tiêu phàm hai mắt nhíu lại hai tay cầm đao không chút do dự đối diện xông tới phanh 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 lại là liên tiếp bạo hưởng, năm binh khí đập ầm ầm tại Tiêu Phàm trên thân. Trừ Cửu thấy rõ ràng, trong đó một chùy trực tiếp nện ở Tiêu Phàm trên đỉnh đầu, nhìn qua cứng rắn vô so mũ giáp, bị đánh cho lõm đi vào một khối lớn. Suy lại một cái cánh tay đủ khuỷu tay mà đứt, nắm chặt trong tay binh khí, bay lên trên trời. Bạch, hai cái thân thể khổng lồ lần nữa tách ra, một tia máu tươi theo Tiêu Phàm ở giữa trán chậm rãi lưu lại, khóe miệng bốn phía sớm đã vết máu ân nhưng trầm tĩnh thần sáng lóng lánh hai mắt, sớm đã trở nên phai nhạt xuống, miễn cưỡng thẳng tắp thân thể, buồn bực tăng hắng một cái, khóe miệng lập tức tràn ra càng nhiều máu tươi. Nguyên bản thanh kim sắc quang mang bắn ra bốn phía, lộ ra linh khí mười phần vảy rồng giáp, cũng cùng tiêu phàm mắt như thần, trở nên cực kỳ ảm đạm. Hiển nhiên ngay cả điểm nhận trọng kích, vảy rồng giáp cũng đã đến cực hạn. Mà bên ngoài hơn 10 trượng thiên ma thiếu chủ, đã biến thành ba đầu bốn tay. Lúc này bị chặt đứt, hay là bên trái cánh tay bên trái chỉ còn lại có một cánh tay bên phải lại có ba đầu nhìn qua cực kỳ quái dị cực kỳ buồn cười cũng không biết là trùng hợp hay là tiêu phàm cố ý gây nên trọng thương thiên ma thiếu chủ chi dư còn muốn đem hắn nhục nhã một phen tất cả người đứng xem đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối đây rốt cuộc là tu sĩ cấp cao tranh đấu còn là phàm nhân nát tử sống mái với nhau chưa từng thấy hai tên sắp đặt chân ngộ linh kỳ hậu kỳ đại tu sĩ là như thế này giao chiến quyền quyền đến thịt đau đau thấy máu. Đừng bảo là chưa thấy qua, chưa nghe nói qua, thậm chí ngay cả nằm mộng cũng nhớ tượng không đến. Hết lần này tới lần khác mỗi người đều thấy hãi hùng khiếp vía, kim lòng không đặng nắm chặt nắm đấm, gắt gao nắm chặt, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nếu như giữa sân tranh đấu song phương bên trong một cái, đổi lại chính mình. Nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đuôi xương cụt bên trên bay lên. Tiểu tặc, ta sẽ không để cho ngươi chết được quá dễ dàng, ta muốn một chút xíu cắt thịt của ngươi lột da của ngươi rút gân của ngươi nhìn xem mình bên trái hai con một nửa cánh tay cùng đen nhánh khét lẹt miệng vết thương thiên ma thiếu chủ lộ ra khó có thể tin thần sắc lại cũng không nghĩ ra đầu mình một lần ngưng tụ thiên ma pháp tướng vậy mà lại là kết quả như vậy bị đánh thành cái này cái điều dạng đau xót ngược lại là thứ yếu ngay trước cái này rất nhiều ma nhân trước mặt cái này quá mất mặt phát ngươi nói nhảm nhiều lắm tiêu phàm cười lạnh một tiếng bỗng nhiên rất thẳng người trường đao trong tay hướng về sau hất lên, như là mũi tên, hướng thiên ma thiếu chủ thẳng vào tới, vậy mà khai thác chủ động tiến công. Lạnh lùng tiếp cận kích xạ mà đến tiêu phàm, thiên ma thiếu chủ bạo giận lên. Thiên ma bách biến, một tiếng quát lớn, bỗng nhiên vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn, nháy mắt liền hóa thân một trăm ngàn tên ba đầu bốn tay quái vật, vùng vẩy bốn binh khí, hướng tiêu phàm chen chúc mà đi. Tiêu phàm biến thành cự nhân, lập tức liền bị vô tận bốn tay quái vật vây quanh, phanh 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 thanh âm, rậm rạp địa chấn vang lên. Chỉ bất quá trong chốc lát, phải rồng giáp liền một tiếng gào thét, bỗng nhiên hóa thành mấy trăm miếng thanh kim sắc phải rồng, tứ tán bay múa lái đi. Dù coi như là như thế này thượng giai pháp bảo cực phẩm, lực phòng hộ cũng có mức cực hạt, lọt vào dạng này ngay cả điểm trọng kích, rốt cuộc chống đỡ không nổi, linh khí hoàn toàn biến mất, ảm đạm mà thu. Nhưng phanh phanh trọng kích thanh âm, lại không có chút nào ngừng, ngược lại vang phải càng thêm mật thiết. Mọi người thấy rõ ràng, vô số ba đầu bốn tay quái vật, vô số trọng binh lưỡi đao trực tiếp đánh vào tiêu phàm thân thể phía trên, da chóc thịt bong, máu tươi bay dương, ngay cả vảy rồng giáp đều chịu đựng không được nặng như thế kích. tiêu phàm nhục thân lại cường hãn, cũng chỉ tại trong khoảnh khắc liền sẽ bị nện thành thịt muối. trừ cửu quá sợ hãi, nhấc tay vừa nhấc, càng hoàng chuông bắn ra, liền muốn liều lĩnh giết tiến lên. vô luận như thế nào, hắn quyết không thể trơ mắt nhìn xem tiêu phàm bị nện thành thịt muối mà thở ơ. đúng lúc này một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên vang lên. Giết, đây là từ tiêu phàm yết hầu chỗ sâu bắn ra đến. Sau đó, ngay tại tất cả mọi người không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra tình hình dưới, đầy trời ba đầu bốn tay quái vật bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một cái, ngay tại tiêu phàm đối diện, ngay sau đó, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt chừng phải tròn căng. Chỉ thấy kia một tên sau cùng ba đầu bốn tay quái vật giữa ngực bụng, cắm một thanh thật dài lưỡi dao, thân đao hẹp dài, chính là viêm linh chi nhận, chuôi đao thì giữ tại tiêu phàm trên tay. Sắc bén mũi đao, từ thiên ma thiếu chủ lưng chỗ xuất hiện, từng giọt ân máu đỏ tươi, theo mũi đao hướng xuống nhỏ xuống. Thiên ma thiếu chủ gương mặt, hoàn toàn méo mó, tựa như một cái vụng về phim hoạt hình mặt nạ. Hai con mắt càng là đỏ thắm như máu, gắt gao tiếp cận tiêu phàm, phảng phất cũng muốn nhỏ xuống từng giọt máu tươi tới. Lần này, người cũng không có sử dụng kính chiếu yêu, người là thế nào bắt lấy ta bản tôn chân thân. Chốc lát, thiên ma thiếu chủ hỏi, thanh âm ảm câm, như cùng một đầu lừa đực, bị giết một đao, khí quản cắt đứt về sau, phát ra loại kia sắp chết tê minh thanh. Tiêu phàm lạnh lùng nói, ngươi cho rằng kính chiếu yêu là cái gì, bị bắt lại một lần còn dám tại tiêu phàm trước mặt thi triển chiêu số giống vậy. Trừ muốn chết, cũng chỉ còn lại có hết biện pháp. Kỳ thật cả hai kết quả là đồng dạng, ngươi dự định thế nào, triệt để giết chết ta, ngươi cảm thấy, sư phụ ta sẽ bỏ qua ngươi a? À. Thiên ma thiếu chủ lại cười lạnh, trên mặt loại kia vẻ điên cuồng ngược lại biến mất không thấy gì nữa, trở nên 10 điểm thanh tịnh Tiêu phàm liền cười, các ngươi dám đến, chúng ta liền dám giết, thanh âm rất nhạt, không có chút nào mãnh liệt, lập tức tay một dương, viêm linh chi nhận tại thiên ma thiếu chủ thể nội đảo ngược, đi lên vẩy lên, gọn gàng rút ra. Không có máu tươi bắn tung tóe, không có thể tiếng kêu thảm thiết. Thiên ma thiếu chủ cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem hắn, ánh mắt bỗng nhiên tan giã. Sau đó, từng sợi khói đen, từ hắn giữa ngực bụng vết đao bên trong sông ra, lập tức là càng ngày càng nhiều khói đen, từ thân thể của hắn từng cái bộ vị xuất hiện, lại sau đó, oanh một tiếng, hừng ngực liệt diễm bay vút lên, nháy mắt luồn lên cao mấy chục trường. Thiên ma thiếu chủ cao tới hơn 10 trượng thân hình khổng lồ, tại hừng ngực liệt diễm bên trong, triệt để hóa thành cho tàn, trừ một cái màu đen chữ vật vòng tay, không còn sót lại bất cứ thứ gì, ngay cả nguyên thần đều chưa từng chạy thoát, cùng niết bàn nhục thân cùng một chỗ, ẩn thân tại trong biển lửa. Không có người gieo hò, cũng không có người kêu sợ hãi, vô luận chính ma song phương đều yên lặng nhìn xem đây hết thảy, tựa hồ có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này liền đánh xong rồi, nguyên lai tưởng rằng sẽ phi thiên độn địa, pháp bảo bay loạn, đánh cái long trời lở đất, cuối cùng mới có thể thấy rõ ràng. Ai ngờ trong nháy mắt, một trận liền đánh xong, Thiên Ma pháp tướng Hồi Phi Yên Diệt bị triệt để diệt sát. Mà Tiêu Phàm cũng là toàn thân đẫm máu, đơn tay nắm lấy Viêm Linh chi nhận, chậm rãi xoay người lại, tiếp cận phía bên kia mười mấy tên nguyên anh kỳ cao Giai ma nhân. Cái này mười mấy tên ma người bên trong, chỉ ít cũng có bốn vị trở lên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nguyên anh trung kỳ cũng có hơn mười vị, hợp lại cùng nhau, chiến lực phi phàm, cơ hồ sánh được Nam Châu đại lục một cái siêu cấp tông môn trung cực chiến lực. Nhưng mà, tiêu phàm ánh mắt quét qua, mười mấy tên cao Giai ma nhân, đều kìm lòng không đặng lui về sau một bước, người nhìn ta, ta nhìn ngươi đều từ trên mặt của đối phương, trong mắt, nhìn thấy thật sâu vẻ sợ hãi chính là người này, vậy mà giết thiên ma thiếu chủ. Loại sự tình này, chỉ cần suy nghĩ một chút, đều sẽ tê cả ra đầu. Cái này liền mang ý nghĩa, từ nay về sau, đem phải đối mặt thiên ma đạo tổ truy sát. Thiên ma đạo tổ, kia là trong truyền thuyết thất giả giới đệ nhất cao thủ, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, trong mắt hắn, thật như sâu kiến. Thế nhưng là, đây hết thảy đều là nói sau, dưới mắt, ai dám ngăn trở tiêu phàm, liền mang ý nghĩa không muốn sống. Đi, tiêu phàm quát khẽ một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước cứ như vậy ở trong hư không cất bước mỗi một bước phóng ra đều là mấy chục trượng khoảng cách mười mấy tên nguyên anh kỳ cao giai ma nhân đồng loạt hướng hai bên tách ra ai cũng vô ý thức cách tiêu phàm càng xa càng tốt nhìn về phía trong tay hắn viêm linh chi nhận ánh mắt càng là cổ quái không hề nghi ngờ ai cũng không muốn bị đao này đâm lên một chút như vậy hôi phi yên diệt tiêu phàm là hướng về phía trong lúc này trong hồ cự tháp đi cửu âm thiếu chủ bọn người cũng lấy lại tinh thần đến đi sát đằng sau ở phía sau. Đã địch nhân đã bị triệt để chấn trụ, không người dám cản, đây chính là tốt nhất phá trận cơ hội. Mắt thấy tiêu phàm cùng 6 người thẳng đến cự tháp mà đi, còn lại mấy tên nguyên anh hậu kỳ đại ma tôn rốt cuộc lấy lại tinh thần, cái này là chuẩn bị phá trận A. Lập tức không lo được khác, một tràng tiếng truyền hạ mệnh lệnh, bốn phương tám hướng ma đại quân người, lập tức nhao nhao hướng cự tháp phương hướng tập kết quá khứ, mười mấy tên cao dài ma nhân cũng lập tức đuổi theo. Dù là như thế, mọi người hay là vô tình hay cố ý cùng tiêu phàm duy trì khoảng cách nhất định. Trận nhãn cố nhiên quan trọng, tính mệnh càng thêm quan trọng. Lúc này mọi người cùng nhau tiến lên, nương tựa theo người đông thế mạnh, khẳng định là có thể ngăn cản tiêu phàm bọn hắn, lại thêm liên tục không ngừng chen chúc mà tới ma đại quân người, tiêu phàm dù coi như thật có ba đầu sáu tay, cũng nhất định ngăn cản không nổi. Vì để tránh cho bị vây diệt, chỉ có thể vội vã thoát thân mà đi. Đạo lý này, ai đều hiểu, nhưng còn có một cái đạo lý, cũng là ai đều hiểu trước hết nhất xông đi lên những người kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai nguyện ý làm cái này chim đầu đàn, kết quả chính là, mười mấy tên nguyên anh kỳ cao dai ma nhân, mười mấy vạn tinh nhuệ ma quân, vậy mà không thể ngăn được sáu tên toa ma giới tu sĩ, hơn nữa còn từng cái trên thân mang thương. Khoảng cách mấy trăm dặm, đối với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mà nói, cơ hồ là trước mắt là tới. Diêm đạo hiếu, xem ngươi, tiêu phàm vẫn không có thu hồi pháp tướng, cao tới hơn 10 trường, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua cửu âm thiếu chủ, ông ông nói. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, hắn đương nhiên là có biện pháp triệt để phá mất cái này trận nhãn, để cả tòa hộ thành đại trận hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nhưng tiêu phàm cũng không cho rằng là làm như vậy lựa chọn tốt nhất. Thứ nhất, muốn triệt để phá hư trận nhãn, cần phải hao phí so sánh thời gian dài, bọn hắn trước mắt chỗ sâu trùng vây, ở đây đợi đến quá lâu, rất hiển nhiên vô cùng không sáng suốt. Hai, triệt để hủy đi hộ thành đại trận, đoạt lại tòa thành thị này về sau, sẽ cho vòng đai phòng thủ đến phiền phức rất lớn, lại muốn hao phí đại lượng nhân lực vật lực đến trùng kiến hộ thành đại trận. Cửu Âm thiếu chủ nhẹ gật đầu, ống tay áo lắc một cái, ba viên màu đen đặc tinh thể phù hiện trong tay hắn. Cái này ba viên tinh thể, chỉ có đậu hà lan lớn nhỏ, trình hình đa giác, mặt ngoài dị thường bóng loáng, chăm chú nhìn, cho người ta cực kỳ thâm thúy cảm giác, phảng phất là một ngụm giếng sâu, làm sao đều không nhìn thấy đáy giếng. Tự nhiên, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Cửu Âm uế tinh. Tiêu phàm chữ vật vòng tay bên trong, cũng cất giữ lấy một viên cửu âm huế tinh, bất quá liền thành sắc mà nói, tựa hồ còn không đuổi kịp cửu âm thiếu chủ lấy ra cái này ba viên. Cái này cũng khó trách, dù sao người ta mới là nhân viên chuyên nghiệp. Cửu âm huế tinh, chính là cửu âm quốc bảo vật chấn giáo. Ba viên cửu âm huế tinh lộ diện một cái, Âu Dương Thiên, Trừ Cửu, Trần Tuyết Băng liền kìm lòng không đặng hướng lui về phía sau mấy bước. Thứ này đối tu sĩ chính đạo lực sát thương, quả thực không cùng luân so. Cửu âm uế tình uy lực không nhỏ, các vị đạo hiếu mời lại tránh đi chút nói thì nói như thế, ánh mắt lại rơi tại tiêu phàm trên mặt. Tự nhiên mà vậy, một đoàn người đem tiêu phàm xem như thủ lĩnh, đây là đang mời tiêu phàm chỉ thị. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, thân thể nhoáng một cái, thu pháp tướng thần thông, dưới chân khẽ động, hướng nơi xa thối lui mấy chục trượng xa. Cửu âm thiếu chủ miệng lẩm bẩm, bỗng nhiên dương một tay lên, ba đạo đen nhánh ánh sáng, hướng cự tháp kích bắn đi, bay đến cự tháp trên không thời điểm, ầm vang một tiếng thật lớn, ba viên cửu âm uế tinh đồng thời nổ bể ra đến, lập tức một cỗ cực kỳ tanh hôi ô uế khí thức đập vào mặt, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Ba đám mây đen tại cửa đỉnh tháp bộ nổi lên, lập tức liên kết cùng một chỗ, hướng về cự tháp cuồn cuộn càn quét mà xuống, trong khoảnh khắc liền bao phủ cự tháp nửa phần trên. Toàn bộ hộ thành lồng ánh sáng, bỗng nhiên liền bắt đầu trở nên ảm đạm đi, lung lay sắp đổ. Cửu âm uế tinh hiệu quả, ứng nghiệm như thần, theo mây đen hướng phía dưới, từng đoạn từng đoạn thôn về cự tháp, trận nhãn cùng đại trận liên hệ, cũng tại một chút xíu bị chặt đứt. Nhưng mây đen triệt để đem cử tháp nuốt hết về sau, bạch phân thành hộ thành lồng ánh sáng cũng ẩm vang một tiếng, nổ bể ra đến, hóa thành vô số mảnh vỡ, từng khúc vỡ tan, tiêu tán ở hư giữa không chung. Sớm đã ở ngoài thành bầy trận chờ đã lâu toa ma giới đại quân, gặp một lần loại tình hình này, lập tức vui mừng quá đỗi, phát một tiếng hô, tinh kỳ phấp phới, pháp khí bay loạn, chen chúc đánh tới. Bạch Vân Thành, trong phủ thành chủ, chính điện, dạ minh châu lóng lánh ánh sáng dịu dịu đem chọn cái đại điện chiếu sáng giống như ban ngày nếu là tại phàm tục thế giới riêng là điện này bên trong một viên dạ minh châu liền giá trị liên thành phú khả địch quốc nhưng mà chính điện bên trong khổng lồ như vậy dạ minh châu chỉ ít cũng có mấy chục khỏa nhiều bạch vân thành dù sao cũng là tại bắc minh trong biển rộng dạ minh châu loại này tại phàm tục thế giới khó gặp bảo vật ở đây cũng liền làm cái chiếu sáng tác dụng cùng nguyệt quang thạch không sai biệt lắm Tiêu Phàm ngồi tại chính điện chủ vị phía trên, ngay tại tổ chức liên quân hội nghị quân sự. Ngày ở giữa hộ thành đại trận một suy yếu, sớm đã chờ đã lâu toa ma giới đại quân chen trúc vào thành, rất nhanh liền đem tòa này chấn giữ giao thông yếu đạo cự thành đoạt lại. Lần này Nam Châu đại lục chính ma liên quân, cũng không có ngộ linh kỳ lão tổ tỏa chấn chỉ huy, người chủ trì vẫn như cũ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Đây là bởi vì, thất giả giới ngộ linh kỳ lão tổ, một mực thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chỉ ngẫu nhiên tại ngoại giới lộ một chút mặt càng là thần bí như vậy, thì càng để người cảnh giác bất an. Nam Châu đại lục ngộ linh kỳ tu sĩ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ trúng kế. Lần này chính ma liên quân, hết thảy có vượt qua 12 nhà siêu cấp tông môn phái người tham gia, còn có mấy chục trong nhà môn phái nhỏ cùng bộ phân tu chân thế gia cùng tán tu, cũng cùng cử hành hội lớn. Người chủ trì tự nhiên là 12 nhà siêu cấp tông môn nhân vật đầu não. Trước đó, tiêu phàm cũng không phải là chi này liên quân thứ nhất đại minh chủ, vô cực môn cũng không phải đệ nhất thống lĩnh tay áo tông môn, thậm chí ngay cả siêu cấp tông môn cũng không bằng. Cứ việc tại ngàn năm trước kia, vô cực môn một mực vững vàng Nam Châu đại lục chính đạo thứ nhất tông thậm chí là Nam Châu đại lục tu chân thứ nhất tông chí cao vị, nhưng từ khi xuống dốc về sau, liền đã tại Nam Châu đại lục siêu cấp trong tông môn triệt để xóa tên. Trước đây không lâu nắng dựng sơn môn, ngược lại là náo nhiệt một phen, nhưng mà Nam Châu đại lục thập đại chính đạo tông môn xếp hạng sớm định cũng cũng không có bởi vì vô cực môn Đông Sơn tái khởi mà làm ra cái gì điều chỉnh. Cho nên, hiện tại Nam Châu Đại Lục chính ma siêu cấp trong tông môn, cũng không có vô cực môn danh tự. Tại liên quân bên trong, chỉ phái ra hơn ngàn người tham dự việc vô cực môn, bị người không khách khí chút nào tính vào bên trong môn phái nhỏ phạm trù. Như không phải là bởi vì tiêu phàm bản thân Nguyên Anh Hậu Kỳ Tu Vi, chỉ sợ ngay cả tham dự thủ lĩnh hội nghị tư cách đều không có. Chỉ có thể là phất cờ hò gieo đầy tớ thân phận. Nhưng mà, trận chiến ngày hôm nay, hoàn toàn thay đổi tiêu phàm tại liên quân bên trong địa vị. Đi tới phủ thành chủ trong chính điện, trừ cửu, Trần Tuyết Băng, Âu Dương Thiên, Hoàng Tuyền Thiếu Quân. Cửu âm thiếu quân cùng siêu cấp tông môn thiếu tông chủ đồng loạt lễ nhượng tiêu phàm thượng tòa. Mặt khác một chút siêu cấp tông môn đại tu sĩ cũng mơ hồ nghe nói, tiêu phàm nhất cử diệt sát thất dạ giới thứ nhất tông môn tiên ma thiếu chủ, lúc này mới đánh vỡ bạch vân thành hộ thành đại trận, cho liên quân đại thắng sáng tạo điều kiện tiên quyết bằng không mà nói, còn không biết muốn tại cái này Bạch Vân Thành dưới bị ngăn lại bao nhiêu ngày. Tử thương bao nhiêu đám đệ tử người, đối đây, tiêu phàm cũng không chối từ, chỉ thuận miệng khiêm tốn vài câu, liền ngang nhiên bên trên thủ tọa. Chiến hỏa sai xưa, cũng không phải khiêm tốn thời điểm, còn có một số không rõ nội tình nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thấy tiêu phàm bên trên thủ tọa, cứ việc trong lòng kinh ngạc. Nhưng cũng rất thức thời, không ở trước mặt mọi người chất vấn. Đều là lão vu giang hồ nhân tinh, ai sẽ vô duyên vô cớ đắc tội một vị khác thâm bất khả chắc cùng giai tu sĩ. Nặng chiếm bạch vân thành, đại hoạch toàn thắng, liên quân nội bộ, khắp nơi đều tràn đầy một cỗ vui mừng hớn hở bầu không khí. Nhưng là các lộ chiến báo một tập hợp, đại tu sĩ nhóm nụ cười trên mặt liền dần dần thu liếm, thay vào đó là dần dần sắc mặt ngưng trọng. Thành là đánh hạ đến, nhưng mà thực tế chiến quả cũng không thế nào hiển hách, không có tiêu diệt bao nhiêu ma quân sinh lực. Khi hộ thành đại trận mất đi hiệu lực thời điểm, mà quân lập tức bắt đầu đâu vào đấy rút lui, phái ra một chút bộ đội tinh nhuệ đối chen chúc vào thành Nam Châu liên quân tiến hành chặn đánh, đại bộ phận phân ma quân ngay ngắn trật tự rời khỏi trong thành, hướng bán đảo chỗ sâu chuyển tiến vào. Những này ma tẻ tử thật đúng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Trừ cử buồn bực nói, trong giọng nói nhưng cũng xen lẫn khó mà che giấu tán thưởng chi ý. Không hề nghi ngờ, thiên ma thiếu chủ là trong thành ma quân đại thống lĩnh, khi thống soái bị giết thời điểm, trong thành ma đại quân người vẫn chưa toàn tuyến sụp đổ, ngược lại tại thành chỉ bị công phá thời điểm, đều đâu vào đấy đem đại bộ phận phân chủ lực đều lông tóc không thương rút ra ngoài. Chẳng những cả chi ma quân nghiêm chỉnh huấn luyện, nhất là quan trọng chính là có được một cái cực kỳ chuyên nghiệp cực nó cường hãn, hiệu suất cực cao thống soái đoàn đội. Nếu không, tình hình như vậy là không thể tưởng tượng. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói: "Ta đi qua thất dạ giới, bọn hắn nhiều năm trước liền một chi đang huấn luyện quân đội, chuẩn bị đánh trận. Đối bất luận cái gì tình huống khẩn cấp" Bọn hắn đều có hoàn chỉnh dự án vậy thì thế nào? Mấy tên khốn kiếp này hiện tại đã là cá trong chậu, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng nhảy nhót không được bao lâu dạng này hầm hừ mở miệng, tự nhiên là Hoàng tuyển thiếu quân. ngày ở giữa đại chiến, hắn thủ thương nặng nhất, tổn thất lớn nhất, đã sớm đem ma quân hận nhập thực chất bên trong đầu. Hứa Đạo Hữu nói đúng, chỉ cần Bạch phân thành một cầm xuống, đóng cửa đánh chó tư thế liền đã xong rồi. Chúng ta cũng có thể thông dòng bố trí đem bọn hắn một vừa mất diệt một tên khác hậu kỳ đại tu sĩ tán đồng nói. Đúng đúng, đóng cửa đánh chó, lập tức liền có không ít người phụ họa theo đuôi. Hoàng tuyền thiếu quân hướng tiêu phàm vừa chắp tay, nói. Tiêu chân nhân, xin hạ lệnh đi, chúng ta nắm chặt thời gian, thừa thắng xông lên, không thể để cho bọn hắn thở nổi. Thong dòng bố trí trải qua ngày ở giữa trận kia ác chiến về sau, hoàng tuyền thiếu quân biết rất rõ, mình cùng tiêu phàm chi ở giữa tranh lệch ra sao cùng to lớn, sớm đã đánh ở sâu trong nội tâm biểu thị chịu phục, đem tiêu phàm xem như liên quân đại minh chủ. Tốt, tiêu phàm mỉm cười gật đầu, lập tức không khách khí chút nào bắt đầu hạ lệnh. Người nào lính kia mấy đạo nhân má tới đâu truy kích, một một phân công minh bạch. Hoàng tuyền thiếu quân cùng Âu Dương Thiên bị lưu lại thủ thành. Tiêu chân nhân, ta biết ngươi là có hảo ý, nhưng thủ thành việc này, ta còn thực sự không muốn làm, người phân công cho người khác đi. Ta phải đuổi theo ra đi, đem những cái kia thằng danh con đều cho thu thập, mới có thể ra được trong ngực cơn giận này. Ai ngờ hoàng tuyển thiếu quân nghe xong liền không làm, kêu lên. Tiêu phàm cười cười, nói, hứa đạo hiếu, đại chiến say xưa, muốn đánh trận, còn nhiều cơ hội, cũng không vội tại nhất thời. Kỳ thật thừa thắng sông lên, ngược lại là rất nhẹ nhàng sự tình, cho dù ai cũng có thể làm tốt. Thủ thành liền không đơn giản, cái này Bạch Vân Thành là Bắc ninh bán đảo đường sinh tử. Một khi Bạch Vân Thành thất thủ, công thủ chi thế, lập tức nghịch chuyển. Hứa đạo hiếu cùng Âu Dương đạo hiếu đại tài, Tại hạ mới đưa cái này trách nhiệm giao phó cho hai vị lời nói này phải khách khí. Cũng không thể nói rõ, tiểu tử ngươi thụ thương quá nặng, hay là ngoan ngoãn trong thành đợi tốt. Ngay trước đoàn người mặt nói như vậy, đây không phải là lấy lòng, kia là đánh mặt. Hoàng Tuyền thiếu quân là siêu cấp tông môn tương lai chi chủ, mặt mũi này thế nhưng là so cái gì đều muốn gấp. Về phần Âu Dương Thiên, Tiêu Phàm cũng biết hắn là tiếc tử chi bối phận, đã hắn cùng Hoàng Tuyền thiếu quân giao hảo, liền để hai người bọn họ cùng một chỗ thủ thành tốt bây giờ chính là Nam Châu Liên Quân Đại Chiếm Thượng Phong, đợi tại Bạch Vân Thành, hẳn là rất an toàn. Đương nhiên, cũng không chỉ lưu bọn hắn lại hai tên thủ thương Nguyên Anh Hậu Kỳ Tu Sĩ, chỉ ít còn muốn cho bọn hắn lưu lại mấy tên cùng giai Tu Sĩ khi phụ tá, nếu không thật đúng là ngăn không được ma đại quân người phản công. Nghe Tiêu phàm nói như thế, Hoàng Tuyền Thiếu Quân biết hắn là nỗi khổ tâm, cũng liền không tiện nói gì. Hắn thương thế này, cũng xác thực cần phải thật tốt an dưỡng một trận, không nên lại cùng người tranh đấu. Phân công hoàn tất, mọi người một run lên tuân, không có có dị nghị. Nửa đêm lúc phân, trong phủ thành chủ một cái linh khí nồng đậm trong động phủ, tiêu phàm khoanh chân ngồi ngay ngắn, trừ màu đỏ càn khôn đỉnh, ở trước mặt hắn xoay chậm chậm. Động phủ bốn phía, sớm đã bày ra tinh diệu cấm chế. Lần này chinh chiến, vô cực môn phái ra binh lực cũng không nhiều, chỉ có hơn ngàn người, mà lại trừ tiêu phàm bên ngoài, chỉ có hai tên nguyên anh cao thủ, một vị là bách hùng bang ngũ độc đường đàm lão phu nhân, còn có một vị đây là thiên diệu cung họ liễu nữ tu, đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Âu Dương Minh Nguyệt cùng mấy vị ngộ linh kỳ lão tổ cùng một chỗ, thời khắc chuẩn bị ứng đối những cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ thất giả giới ngộ linh kỳ tu sĩ. Tân Lâm, Cơ Khinh Sa, Trần Dương, Hoàng Đường cũng còn lưu tại Thánh Linh Nguyên Địa tu luyện. Mã trưởng lão lưu tại Kim Châu thành chủ trì Bách Hùng Bang sự vụ. Hồng Thiên thì tiến vào vô cực môn tổng đàn linh nhãn chi địa tu luyện, hắn cũng đã tiếp cận nguyên anh trung kỳ tu sĩ thọ nguyên cực hạt, nhìn có thể hay không mượn nhờ linh nhãn chi địa dư giả thiên địa linh khí cùng sinh mệnh tinh hoa nhất cử đột phá bình cảnh, đặt chân nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Phô cực sơn thiên tôn lĩnh bên trên, trước mắt là thiên diệu tiên tử đang tỏa chấn. Ngô Hà hiệp trợ nàng, phô cực môn vừa mới nặng dựng sơn môn, thiên tôn lĩnh bên trên không thể diễn không thành kế. Đương nhiên, mảnh bàn về đến, đơn tiêu phàm một người sức chiến đấu, liền có thể so mấy vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, lại càng không cần phải nói, hắn còn có xương chim, tứ dai con bọ ngựa cùng hắc lân tương trợ. Coi là thật toàn lực xuất thủ, liền xem như năm sáu tên cùng giai tu sĩ, cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn, đánh tới cuối cùng, hơn phân nửa hay là tiêu phàm chiến thắng. Tiêu phàm lúc này bế quan, lại không phải vì muốn chữa thương. Cùng thiên ma thiếu chủ một trận chiến, bị thương rất nặng, ngay cả vảy rồng giáp đều kém chút bị triệt để hủy đi, cần một lần nữa lấy chân nguyên pháp lực hảo hảo bồi dưỡng một phen mới được. Nhưng nói cho cùng, cũng vẫn chỉ là nhục thể tổn thương, thương thế như vậy, tiêu phàm có là linh đan rượu dược đến trị liệu, không bao lâu liền có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu. Đương nhiên, nếu như bị thương quá nặng, liền rất có thể sẽ ảnh hưởng đến thần hồn chi lực, kia mới thật khiến người lo lắng. Tiêu phàm lần này bế quan, lại là nguyên thần xuất khiếu, tiến vào càn khôn đỉnh bên trong, đi tìm chống Trơn Nhi. Ngay ở giữa chống Trơn Nhi bỗng nhiên xuất hiện, nói có phát hiện trọng đại, hy vọng hắn có thể tận mắt đi nghiệm chứng một chút, lúc ấy không rảnh nhưng tiêu phàm trong lòng lại vẫn luôn tại nhớ thương việc này. Với hắn mà nói, chống chân nhi tại càn khôn đỉnh bên trong phát hiện bất kỳ một cái nào bí mật, đều cực kỳ khẩn yếu. Tiêu phàm cảm giác được, mình trước mắt tại không gian chi đạo lĩnh ngộ bên trên, đến một cái 10 điểm quan trọng quan khẩu, thật giống như hắn những ngày này nghiên cứu trường sinh tướng đồng dạng. Đối thiên nhân tướng lĩnh ngộ, đã đến hết sạch vậy, đối trường sinh tướng lĩnh ngộ, nhưng thủy chung như là ngắm hoa trong màn xương, cách một tầng. Hắn tại tu vi bên trên cảnh giới, cũng đến nguyên anh hậu kỳ trạng thái đỉnh cao nhất. Đều đang tìm kiếm một cái thích hợp đột phá khẩu, có lẽ không gian chi đạo sẽ trở thành cái thứ nhất đột phá. Vượt quá tiêu phàm dự kiến chính là, tiến vào càn khôn đỉnh về sau, hắn thế mà không có cảm ứng được chống trơn nhi khí tức. Không khỏi lấy làm kinh hãi, loại tình hình này cũng không phổ biến, lập tức tiêu phàm theo rừng rậm đường mòn, hướng càn khôn quảng trường đi đến. Càn khôn quảng trường là hắn cho kia một mảnh thần bí đồ án hội tụ địa điểm lấy danh tự, Nơi đó tựa hồ cũng là một loại nào đó không gian thông đạo hội tụ điểm, màu ngà sữa trên bầu trời, khắp nơi đều lóng lánh chữ màu đỏ hỗn độn đồ án, theo chống chân nhi nói, mỗi một chỗ hỗn độn đồ án đều thông hướng một chỗ đại thế giới. Về phần có phải là có chuyện như vậy, còn còn chờ nghiệm chứng. Trước đó không lâu, chống chân nhi ở nơi đó để lộ một chỗ hỗn độn đồ án về sau ẩn tàng bí mật, lại không phải một chỗ đại thế giới, mà là vô cực môn tổng đàn linh nhãn chi địa địa đồ, dựa vào kia bức bản đồ chỉ dẫn Tiêu phàm cùng Âu Dương minh nguyệt tìm được linh nhãn chi địa phương Pháp đi vào. Không cẩn thận bàn về đến, nói là thông hướng một chỗ khác đại thế giới, cũng không tính sai. Linh nhãn chi địa nhưng không phải liền là một chỗ khác thế giới A. Chỉ bất quá không phải càn khôn đỉnh bên trong tự mang đại thế giới. Dưới tình huống bình thường, chống chân nhi hẳn là đợi tại quảng trường, lại không biết là nguyên nhân gì để hắn không cảm ứng được khí tức. Không lâu sau đó, tiêu phàm liền xuất hiện trên quảng trường, trên trời cao, Chữ đồ án màu đỏ lấp lánh, vẫn như cũng là thần bí như vậy khó lường. Tiêu phàm thả ra thần niệm chi lực, bắt đầu hướng bốn phía điều tra, lại là không thu hoạch được gì. Ở đây, thần niệm chi lực nhận quá nhiều hạn chế, rất nhiều nơi căn bản liền không cách nào điều tra. Cũng không phải nguyên nhân khác, mà là rất có thể nhìn qua thường thường không có gì lạ một nơi, trên thực tế phía sau hết thảy, đã ở vào một cái không gian khác, lại thế nào điều tra đạt được. Lần này, tiêu phàm sau nghi có chút nhau hắn cùng chống trơn nhi ở giữa liên hệ, bình thường đều là dựa vào thần niệm chi lực câu thông. Bây giờ bỗng nhiên không cảm giác được chống trơn nhi khí tức, trong lúc nhất thời, còn thật không biết nên như thế nào đi phát hiện tung tích của hắn. Bất quá tiêu phàm cũng không nóng nảy, liền trên quảng trường, bắt đầu cẩn thận điều tra khảm nạm ở trên bầu trời kia từng cái hỗn độn đồ án, hắn tin tưởng. Nhất định có thể từ đó nhìn ra chút đầu mối, quả nhiên, tiêu phàm rất nhanh liền phát hiện không giống bình thường chỗ. Liền tại hư không phía đông, có một chỗ hỗn độn đồ án có vẻ hơi đặc biệt, như có lẽ đã bị người phá giải qua, dưới mắt chỉ là duy trì lấy bên ngoài đồng hồ dáng vẻ, thô thô nhìn lại, cùng cái khác hỗn độn đồ án không có có sự khác biệt. Trên thực tế có khác nhau rất lớn, tiêu phàm lập tức tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo không gian pháp quyết hướng na hỗn độn đồ án kích bắn đi. Thì pháp chưa hoàn tất, một trận trừ hào quang màu đỏ lấp lánh. Kia hỗn độn đồ án đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một đầu không gian nho nhỏ thông đạo, từ đó nhô ra trống trơn như cái đầu nhỏ đến, vừa thấy là tiêu phàm. Lập tức liền cao hứng nói, tiêu đại ca, người đến, mau mau, tiến đến tiến đến, ta phát hiện nơi này có đại bí mật. Tiêu phàm dưới chân khẽ động, trong nháy mắt liền đến trong thông đạo. Kỳ thật đối với hắn hiện tại linh thân trạng thái đến nói, không gian thông đạo không quan trọng lớn tiểu. Bởi vì linh thân vốn là biến hóa như ý, hữu hình vô thể, Chống chân nhi, người nói phát hiện một cái vật kỳ quái, đến cùng là cái gì? Là một phong thư chống chân nhi nói. Một phong thư, tiêu phàm lúc này là thật lấy làm kinh hãi. Chống chân nhi rất khẳng định nói. Ừm, um, từ phong thư này ngữ khí đến xem, hẳn là các ngươi vô cực môn tiền bối lưu lại tiêu phàm càng là kinh ngạc, bận biểu tức nói. Thư ở đâu bên trong, ta xem một chút ta không bỏ ra nổi đến A, ta sau khi xem, nó liền biến mất không thấy gì nữa chống chân nhi hai tay một đám, nói, Vậy ngươi nói một chút, là cái gì nội dung? Chống chân nhi nói, ta lại hiện ra cho ngươi xem tiêu phàm liền chừng mắt liếc hắn một cái. Chống chân nhi hì hì cười một tiếng, lập tức bắt đầu chạy như bay, từng vòng từng vòng chữ màu đỏ cổ lão phù văn, tại hắn quanh người lấp lánh mà lên, ngược lại là cùng hắn lần trước đem không gian tri thức truyền thụ cho tiêu phàm tình hình giống nhau như đúc. Chẳng lẽ vô cực môn tiền bối tổ sư lưu lại thư tín, cũng là lấy loại này cổ lão phù văn viết thành. Tiêu phàm lòng tràn đầy nghi hoặc, bắt đầu bình thức tính khí, nghiêm túc lĩnh ngộ cổ lão phù văn nội dung. Nhưng là rất nhanh, tiêu phàm song nghi liền dương lên. Phong thư này vậy mà là thanh dương tổ sư lưu lại. Thanh dương tổ sư là càn khôn đỉnh dân bản địa, vô cực môn thứ 38 thay mặt trưởng giáo tổ sư, nguyên bản trải qua hơn 1.000 năm tiêu hao, nguyên thần đã hết sức yếu ớt, ngày giờ không nhiều, tiêu phàm đạt được thiên nhân tướng về sau, lập tức đi tới trong đỉnh truyền thụ cho hắn. Sau đó thanh dương tổ sư liền bế quan tu luyện thiên nhân tướng, lại sau này, thanh dương tổ sư bỗng nhiên liền mất tích, không biết đi nơi nào. Thậm chí là không đã tỏa hóa, đều không được biết. Tiêu phàm tìm kiếm không có kết quả, ai ngờ đã nhiều năm như vậy, chống chân nhi lại ở trong đỉnh tìm được thanh dương tổ sư lưu lại tin tức. Lại nguyên lai like năm đó thanh dương tổ sư mất tích, cũng không phải là tỏa hóa, mà là sai nhập càn khôn đỉnh bên trong khe hở không gian càn khôn đỉnh dạng này không gian trí bảo. Có thể nói khắp nơi đều tràn ngập không gian cạm bẫy, rất dễ dàng để người hãm đi vào. Phong thư này, xem như cho tiêu phàm giải khai trong lòng một cái bí ẩn, nhưng cũng yên lòng. Chí ít biết thanh dương tổ sư cũng không có tỏa hóa. Nhưng càng làm cho tiêu phàm giật mình là, thanh dương tổ sư tại phong thư thảo luận, hắn trong lúc vô tình tại càn khôn đỉnh bên trong phát hiện một cái trọng đại manh mối, có lẽ cùng năm đó thất thủ tại không gian thông đạo bên trong vô cực môn tiền bối, có cực kỳ mật thiết liên quan. Hắn quyết định muốn đem bí mật này triệt để để lộ. Đọc đến nơi đây, chính đang chạy vội chống trơn nhi bỗng nhiên dừng bước, thư tín cũng liền hết hạn tiếp tục a à, tiêu phàm kêu lên chống chân nhi hai vai hơi dựng ngược lên nói không có cứ như vậy nhiều vậy ngươi nói thanh dương tổ sư đến cùng đi nơi nào chống chân nhi nói không biết đây chính là ta đang tìm căn cứ chống chân nhi miêu tả hắn trước đó vài ngày vẫn luôn tại toàn lực nghiên cứu cái này hỗn độn đồ án đằng sau ẩn tàng bí mật kết quả mở ra cái này cỡ nhỏ không gian thông đạo về sau liền phát hiện Thanh Dương Tổ Sư lưu lại phong thư, đồng thời chính là lấy không gian phù văn lưu lại. Thanh Dương Tổ Sư tại Càn Khôn Đỉnh bên trong ở lại hơn nghìn năm, vẫn luôn tại nghiên cứu không gian chi đạo, không gian thuật tạo nghệ cũng là rất cao. Biết có như thế một cái bí mật về sau, chống chân nhi lập tức rất là phấn chấn, không ngủ không nghỉ, hết ngày dài lại đêm thâu ở đây phá giải. Vậy ngươi tìm được cái gì vật hữu dụng? Đương nhiên, ta tìm được một cái giới điểm, chống chân nhi đắc y nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là ngạo nghễ thần sắc. Tiêu phàm ngạc nhiên không hiểu, hỏi, cái gì là giới điểm? Chống chân nhi cười hắc hắc, nói, người đi theo ta, ta dẫn người đi xem lập tức tiêu phàm đi theo chống chân nhi sau lưng, hướng thông nói phía trước đi đến. Đầu này cỡ nhỏ không gian thông đạo, để tiêu phàm mở rộng tầm mắt vậy mà là uốn lượn quanh co. Cứ việc tiêu chân nhân cũng coi như phải là tinh thông không gian chi thuật. Kinh lịch vô số không gian phong bạo cùng không gian loạn lưu, không gian thông đạo càng là thường xuyên ra vào, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái kia một đầu không gian thông đạo, là uốn lượn, uốn lượn như là trong núi đường mòn. Không gian thông đạo, chẳng lẽ không phải là hai điểm ở giữa nhất khoảng cách ngắn A? Lúc nào, ngay cả không gian thông đạo đều có thể như thế uốn lượn uốn lượn rồi. Thấy tiêu phàm trên mặt kinh ngạc thần sắc, chống chân nhi càng thêm đắc ý, cười hì hì nói. Kỳ quái đi, làm không hiểu sao, đầu này không gian thông đạo, là ta bắt đầu xuyên tiêu phàm cũng không đi để ý hắn trêu chọc tiểu đắc ý bộ dáng, hỏi: "Cái gì gọi là người bắt đầu xuyên? Rất đơn giản, chính là đem phương vị khác nhau mấy đầu vết nứt không gian đả thông, nối liền nhau, mới có đầu này không gian thông đạo." Tiêu phàm liền buồn bực một thanh. Hắn là thật từ không nghĩ tới, cái gọi là không gian thông đạo, lại còn có thể dạng này làm. Đem mấy đầu ở vào phương vị khác nhau vết nứt không gian đả thông, nối liền nhau, ước chừng cũng chỉ có trống trơn nhi mới nghĩ ra a. À có lẽ nói người khác coi như có thể muốn lấy được cũng tuyệt không dám dạng này đi nếm thử vết nứt không gian là nguy hiểm nhất đồ vật mảnh nhỏ ở khắp mọi nơi sau so thế gian bất luận cái gì thần binh lợi nhận đều muốn càng thêm sắc bén dù coi như là ngộ linh kỳ cao thủ không cẩn thận đụng phải phi tốc lưu động vết nứt không gian cũng sẽ trong nháy mắt bị cắt làm hai đoạn tiêu phàm tinh thông không gian thuật đụng phải vết nứt không gian cũng giống vậy sẽ cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát đi tận lực không đi chiêu chọc giống như vậy đem mấy đầu vết nứt không gian nối liền nhau sự tình, trừ chống chân nhi, ai dám làm. Một nước vô ý, liền đầu một nơi thân một nẻo. Cũng chỉ có chống chân nhi dạng này vô hình vô thể trời sinh không gian yêu linh, mới như thế cả gan làm loạn. Chống chân nhi, vậy ngươi có thể hay không chống giống sinh ra vết nứt không gian? Tiêu phàm đột nhiên hỏi, nếu chống chân nhi nắm giữ dạng này bản lĩnh, kia là gì cùng nghịch thiên đại sát khí? Không thể chống chân nhi liền có chút buồn bực, ta tạm thời còn không có loại này bản sự vậy ngươi có thể hay không đem một đầu vết nứt không gian từ một chỗ chuyển qua một nơi khác. Có thể lần này, chống chân nhi trả lời cực nhanh. Bất quá ta tạm thời còn chỉ có thể di động một đoạn ngắn khoảng cách, đồng thời không có cách nào cố định quá lâu. Chỉ có nguyên bản là ở chỗ này vết nứt không gian, ta có thể nghĩ biện pháp đem bọn nó cố định, không để bọn chúng chạy loạn khắp nơi tiêu phàm không khỏi đại hỉ, kêu lên. Vậy là được chống chân nhi có chút kỳ quái mà hỏi thăm cái gì gọi là vậy là được rồi, tiêu đại ca, người muốn làm cái gì? dù sao đến lúc đó chúng ta có việc làm tiêu phàm rất dáng vẻ hưng phấn. lại nguyên lai like hắn bỗng nhiên nghĩ đến tây mạc biển cả không linh đảo vạn kiếm cốc, nơi đó không gian phong bạo cùng không gian loạn lưu, hắn đều có biện pháp tránh thoát đi, chỉ có những cái kia đâu đâu cũng có lại chạy loạn khắp nơi vết nứt không gian mới chính thức để tiêu phàm đau đầu. một đầu chân chính vững chắc, bất kỳ người nào đều có thể xuất nhập không gian thông đạo, từ đầu đến cuối khó mà dựng lên liền là do ở những này vết nứt không gian nguyên nhân. Một khi chống trơn nhi có thể đem những này vết nứt không gian đều cố định xuống, tiêu phàm liền có biện pháp mở ra một đầu chân chính vững chắc không gian thông đạo, thật giống như tiến về thánh linh nguyên địa không gian thông đạo đồng dạng. Cứ như vậy, không linh đảo vạn kiếm cốc phong nhãn chi địa, liền có thể trở thành hắn lại một cái tốt nhất tu luyện tràng chỗ, vì vô cực môn đại lượng bồi dưỡng kiệt xuất nhân tài mới nổi đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Huống hồ, không linh đảo dưới cực phẩm linh mạch, cũng là một chỗ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên. Đối với vô cực môn ngày sau đại lực khuyết trương, phi thường quan trọng. Đầu này quanh co không gian thông đạo không hề dài, nhưng thông qua thời điểm, lại gấp bội phí sức. Nhược quả không phải là bởi vì tiêu phàm bản thân cũng tinh thông không gian thuật, căn bản liền không thể tại dạng này không gian thông đạo bên trong tiến lên. Mỗi chuyển một chỗ ngoặt, tiêu phàm liền có thể cảm nhận được khác biệt không gian khí tức. Mỗi một chỗ vết nứt không gian, đều có mình đặc biệt khí tức trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau chống chân nhi cùng tiêu phàm mới đi đến không gian cuối lối đi đây cũng là một cái vết nứt không gian chỉ bất qua chỗ này khe hở tương đối lớn liếc nhìn lại hoang vu đến cực điểm nhưng đình thai lâu các phế tích hải cốt lại liếc qua thấy ngay có thể nhìn ra được đây là từ nơi nào đó rất lớn không gian chi sụp xuống một chỗ tàn tạ di chỉ bởi vì khuyết thiếu linh khí tẩm bổ trở nên cực kỳ hoang vu nhưng mà chính là bởi vì như thế tiêu phàm mới rất cảm thấy chấn kinh Nơi này không phải gian ngoài, đây là đang càn khôn đỉnh bên trong. Càn khôn đỉnh là không gian trí bảo, làm sao sẽ có không gian sụp đổ di trì. Chẳng lẽ tại bảo vật nội bộ, cũng sẽ phát sinh không gian dị biến. Trống chân giống như hồ biết tiêu phàm đang khiếp sợ cái gì, nói. Cái này có gì đáng kinh ngạc, càn khôn đỉnh, vốn chính là ngày mai luyện hóa bảo vật, không biết luyện hóa bao nhiêu đại thế giới tại món bảo vật này bên trong. Trong đỉnh tạo hóa chi lực vốn là thần kỳ vô so tạo hóa chi lực. Tiêu Phàm cười lắc đầu, chống chân nhi, người lầm đi, càn khôn đỉnh, là thông huyền linh bảo, không phải tạo hóa chi bảo, không phải tạo hóa chi bảo, sao là tạo hóa chi lực. Chống chân nhi lập tức lắc đầu, thần sắc 10 điểm kiên định, nói. Ta không có lầm, ta không biết cái gì là thông huyền linh bảo, cũng không biết cái gì là tạo hóa chi bảo. Nhưng, càn khôn đỉnh, bên trong xác thực có tạo hóa chi lực, hơn nữa còn phi thường cường đại. Người vì luyện hóa vết tích hết sức rõ ràng, cái này ta hoàn toàn có thể cảm ứng được tiêu phàm không khỏi sửng sốt một chút, hắn không nghi ngờ chống trơn nhi lời nói, chống trơn nhi vốn là tạo hóa sở sinh. Mặc dù hắn không biết chống trơn nhi loại tình hình này, có tính không trời sinh thánh linh một loại, lại rất rõ ràng. Cùng chống trơn nhi hoàn toàn sau trưởng thành, năng lực mạnh, tuyệt đối không tại trời sinh thánh linh phía dưới, thật giống như muội muội đồng dạng, sau khi thành niên liền là chân chính trời sinh thánh linh. Trời sinh quỷ linh vốn là trời sinh thánh linh một loại. Tất cả thánh linh đều là tạo hóa chi tử. Cho tới nay, tất cả mọi người công nhận càn khôn đỉnh là thông huyền linh bảo chính phẩm, tiêu phàm cũng liền cho rằng như vậy. Hiện tại xem ra, cái này phán đoán chưa hẳn chuẩn xác. Người nói là, lúc trước có người lấy quảng đại thần thông, đem vô số đại thế giới luyện hóa về sau, đúc thành cái này bảo đỉnh. Đúng tiêu phàm lại xứng sờ ngơ ngác một chút, thở dài nói. Đến cùng là ai có dạng này đại thần thông, không phải là trên trời chân tiên, ta không biết chống trơn nhi lắc đầu, tiêu phàm không khỏi bật cười mình cùng cái này hỗn độn chưa mở tiểu ra hỏa nghiên cứu thảo luận cái gì trên trời chân tiên. Chúng ta đi thôi còn đi tới chỗ nào đi, đã đến cuối cùng, chống chân nhi vừa cười vừa nói, nơi này, ừm, ta tạm thời chỉ truy đến nơi đây, nhưng ta cảm thấy, chỉ muốn mở ra cái lối đi này, liền có thể liên thông thế giới mới. Người nhìn bên kia, tiêu phàm theo ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy xa xa thương khung chi đỉnh, có một cái chiếu lấp lánh sữa điểm sáng màu trắng, cái này điểm sáng nhìn qua chỉ có đậu xanh lớn nhỏ, lại cho tiêu phàm một loại sâu xa như biển cảm giác dù là tiêu phàm đã đem thiên nhãn thần thông tu luyện tới cực hạn ngóng nhìn kia điểm sáng thời gian thoáng một dài liền cảm giác có chút đầu váng mắt hoa lập tức hoảng hốt vội vàng rời ánh mắt đây là không gian giới điểm chốc lát tiêu phàm lấy lại tinh thần giật mình nói có thể nói như vậy cái này giới điểm áp xúc cực mạnh không gian chi lực ta trong mấy ngày qua vẫn luôn đang nghiên cứu muốn tìm một cái an toàn nhất biện pháp ổn thỏa đến mở ra nó chỉ muốn mở ra cái này dưới điểm, liền có thể tìm tới bọn hắn. Chống chân nhi hưng phấn nói, tìm tới bọn hắn, tiêu phàm cảm giác rất quái dị. Đúng, ngươi không phải nói, các ngươi vô cực môn tiền bối tổ sư bị cuốn vào không gian phong bạo về sau liền triệt để mất tích rồi sao? Ta đoán, bọn hắn đã tránh tiến vào, càn khôn đỉnh, bên trong, ngay tại cái không gian này dưới điểm về sau chống chân nhi nói, ngữ khí 10 điểm chắc chắn. Tiêu phàm khóe miệng lại hiện lên một nụ cười khổ, cảm giác quái dị càng sâu, nói. Chống chân nhi, cho tới bây giờ, ta đều chỉ có thể nguyên thần xuất khiếu, mới có thể tiến vào, càn khôn đỉnh, lúc trước thất thủ tại không gian thông đạo bên trong vô cực môn tiền bối, thế nhưng là chừng hơn 10.000 nhân chi nhiều. Tu vi không giống nhau, nhưng cao nhất thái hưng chân nhân, cũng là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, cùng tiêu phàm hiện tại tương đương. Tiêu phàm tinh nhiên không gian chi đạo nhiều năm như vậy, mà lại đa số không gian thuật là từ càn khôn đỉnh bên trong lĩnh ngộ được, cũng còn không có cách nào nhục thân tiến vào càn khôn đỉnh hiện tại chống trơn nhi lại nói cho hắn, hơn vạn vô cực môn tiền bối, nhục thân tiến vào càn khôn đỉnh, cũng khó trách tiêu phàm tuyệt không tin. Chống trơn nhi nói, không gian chi đạo là thần kỳ nhất, ngươi làm không được, không phải là bởi vì ngươi công lực không đủ, mà là bởi vì nguyên nhân khác, có lẽ chính là bảo vật này bản thân bài xích nhục thể của ngươi, cái này ai nói được rõ ràng đâu. Hơn nữa lúc ấy bọn hắn đến cùng kinh lịch cái dạng gì tình hình, chúng ta cũng không biết. Có lẽ không gian phong bạo vừa vặn cùng, càn khôn đỉnh, bên trong đại thế giới này liên thông, một hơi đem bọn hắn đều đưa đi vào, cũng là rất có thể. Tiêu phàm lập tức nghẹn lời, nhiều năm như vậy, hắn kinh lịch không gian dị biến, thực tế là nhiều lắm, không gian phong bạo tiến đến thời điểm, thực tế là không hề có đạo lý có thể giảng. Dù coi như tiêu phàm có được càn khôn đỉnh trí bảo như thế, cũng không cách nào khống chế không gian chi lực, không biết cuối cùng sẽ bị không gian phong bạo quyển đi chỗ nào. Hết thầy chỉ thuận theo ý trời, chống chân nhi mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đối không gian chi đạo lĩnh ngộ, còn ở phía trên hắn. Dù coi như như thế, tại đỉnh kia bên trong, nơi nào có như vậy nồng đậm thiên địa linh khí, đến chèo chống nhiều người như vậy tu luyện. Chốc lát, Tiêu Phàm lại đưa ra dị nghị, chống chân nhi nói, cái này nhưng không nhất định, có lẽ năm đó bị luyện hóa đến, càn khôn đỉnh bên trong đại thế giới, so với các người Nam Châu đại lục còn muốn lớn, mấy ngàn người mấy chục ngàn người tu luyện, tính là gì? Như vậy, bọn hắn vì cái gì không sớm một chút ra đâu? chống trơn nhi liền cười ngạo nghễ nói người cảm thấy dễ dàng như vậy ra a à? ngay cả ta hiện tại cũng không muốn ra biện pháp tốt tới như thế luận đến không gian chi đạo tinh thông chỉ ít tại cái này cùng giao diện tiêu phàm cảm thấy là không người có thể cùng chống trơn nhi đánh đồng ngươi lưu lại chúng ta ở đây cùng một chỗ nghĩ biện pháp sớm một chút mở ra cái không gian này giới điểm đến bên kia nhìn xem đến cùng là cái tình hình gì chống trơn nhi nói càng thêm hưng phấn tiêu phàm cười nói lúc này ta còn thực sự không có thời gian, bên ngoài đánh thẳng cầm đâu, ta lập tức liền đạt được đi chống trơn nhi nhếch miệng, rất khinh thường nói. Các ngươi cũng thật là, không hảo hảo tu luyện, trong mỗi ngày đánh tới đánh lui, đánh cái gì kinh. Trên thế giới này thú vị đồ vật thực tế nhiều lắm, mỗi ngày nghiên cứu đều nghiên cứu không đến đâu, còn có tâm tư đánh trận tiêu phàm lần nữa nghẹn lời, không lời nào để nói. Vậy ngươi đi đi, ta tại cái này trông coi, cùng có tin tức, thông báo tiếp ngươi được tiêu phàm cười khổ nói, Cảm thấy thật là có điểm thật xin lỗi tiểu gia hỏa này, để người ta vì bọn họ vô cực môn sự tình phí sức phí sức, mình lại tại bên ngoài đánh kia không hiểu thấu cầm. Coi là thật thao đản cực kỳ, nhưng mà mặc kệ thế giới này cỡ nào thao đản, thời gian còn phải qua xuống dưới, cầm còn phải đánh xuống. Tiêu Chân Nhân vừa mới một nguyên thần phụ thể, một đạo truyền âm phù liền xuyên thấu cấm chế dày đặc, đi tới trước mặt hắn, chính là Đàm phu nhân phát tới, nói cho hắn, các đại tông môn nhân mã đã dựa theo phân phó của hắn riêng phần mình hướng bán đảo thọc sâu rất tiến vào, truy kích và tiêu diệt ma quân dư Nhiệt. Vô cực môn nhân mã cũng đã tập kết hoàn tất, xin chỉ thị cử chỉ. Tiêu phàm lập tức khải quan mà ra, xuất lĩnh vô cực môn nhân mã, cùng trừ cửu trần tuyết băng thống soái thái thượng tông thái cực môn nhân mã tụ hợp một chỗ, rời đi bạch vân thành, hướng bắc thả bán đảo thọc sâu rất tiến vào. Dựa theo hôm qua hội nghị phân công, bọn hắn cái này một đội binh mã, phụ trách tiêu trừ bán đảo đông bắc bộ thất dạ giới ma quân. Căn cứ tình báo, cái phương hướng này ma quân, thực lực mạnh nhất. Bởi vì bán đảo Đông Bộ tài nguyên tu luyện, vượt xa bán đảo Tây Bộ, đa số cường thịnh tông môn cùng thế gia, tất cả tập hợp tại Đông Bộ, cho nên mà nơi này cũng là lúc trước ma quân tiến công chủ yếu phương hướng. Đã sớm phát sinh nhiều lần kịch chiến, không ít địa phương bị ma quân chiếm cứ, đồng thời đóng quân trọng binh. Đa số ma quân hướng phương hướng này rút lui, tự nhiên là muốn cùng lúc trước chú đóng ở nơi này ma quân trọng binh tụ hợp, tùa tủa như lông nhím một đoàn, làm sao cùng chống cự. Vô cực môn binh lực mặc dù không mạnh, tiêu trưởng giáo lại là cường đại nhất tu sĩ, từ hắn làm chủ đến gặm khối này xương cứng, rất là hợp lý. Một đường tiến công, đánh cho rất thuận lợi. Trước kia dự tính phải đi qua huyết chiến mới có thể cướp đoạt mấy chỗ thành trì, kết quả kịch chiến đều chưa từng phát sinh. Có lẽ là bởi vì Bạch Vân Thành thất thủ phải quá nhanh, đánh ma quân một trở tay không kịp, cái này mấy chỗ thành trì ma quân cơ hồ không có thời gian đến vững chắc thành phòng, Nam Châu Liên Quân liền đã giết tới thành trì phía dưới, trên cơ bản chính là dễ dàng sụp đổ, không có tiến hành cái gì ra dáng chống cự, ma quân liền bỏ thành mà chạy, hướng đông bắc chen chúc mà đi. Nam Châu liên quân cao ca mãnh tiến vào, một ngày này, đại quân chậm chậm lái về phía trước tiến vào, tiêu phàm, trừ cử cùng Trần Tuyết băng ba vị thống binh thủ lĩnh tại trên đại quân không chậm rãi phi hành, chú ý cả nhánh quân đội tình huống. Tình thế xem ra rất rõ lãng, ma quân là dự định co vào đến tam giác thành đi, ở nơi đó làm sao cùng quyết chiến trừ cửu nói, tâm tình không tồi hắn cùng Trần Tuyết Băng thương thế sớm đã khỏi, Tuyết Tiên Tử đối với hắn cũng không giống lúc trước lãnh đạm như vậy, trở nên cười cười nói nói, xem ra chuyện tốt có hy vọng, chiến sự lại cực kỳ thuận lợi, một đường cao tấu khải ca, cửu công tử tự nhiên tinh thần tỏa sáng, tâm thần thanh thản. Bên trái cách đó không xa, tinh kỳ che khuất bầu trời, là khác một nhánh đại quân, có kim qua môn tiễn môn chủ mấy tên hậu kỳ đại tu sĩ lĩnh quân. Bọn hắn vốn là cùng tiêu phàm cùng chia binh mà đi, đuổi theo đuổi theo, liền góp cùng một chỗ, Địch thủ của bọn hắn cũng tại hướng Tam Giác Thành tập kết. Tam Giác Thành là Bắc Ninh bán đảo Đông Bắc Bộ sau cùng thành lớn, địa thế cực kỳ hiểm trở, thành phòng kiên cố, dễ thủ khó công. Trước đây không lâu, mà quân lấy tập kích bất ngờ phương thức, cướp đoạt Tam Giác Thành, đem trong thành Nam Châu tu sĩ chém giết không còn, bây giờ đã thành ma quân cuối cùng kiên cố nhất thành lũy, cũng là Bắc Ninh bán đảo quyết chiến chi địa. Liên quân một đường cao ca mãnh tiến vào, trực tiếp đẩy đi vào Tam Giác Thành hạ. Bao quát tiêu phàm ở bên trong, cho dù ai cũng không nghĩ tới, Tam Giác Thành sẽ trở thành toàn bộ đại chiến dịch bước ngoặt, nơi này từ trong tưởng tượng ma quân trôn xương chỗ, biến thành Nam Châu liên quân trung cực cảm bẫy. Tam Giác Thành địa thế phi thường hiểm trở, hai mặt núi vây quanh, một mặt gánh nước. Hai bên trên đỉnh núi cao, đều bố trí siêu cấp phòng hộ đại trận, đem Tam Giác Thành đông tây hai mặt che đậy đến xiết sao, khó mà đột phá. Phía sau thì là minh mông vô bờ bắc minh biển cả, cuồng phong gào thét, chọc lãng ngập trời trên thực tế, chỉ có phía nam một mặt đối địch. Cái này liền làm cho trong thành quân coi giữ, có thể mức độ lớn nhất tập trung binh lực, cố thủ phía nam tường thành. Mặc dù trên lý luận đến nói, biển cả chỉ đối phàm nhân quân đội tạo thành to lớn chứng ngại, lại sẽ không ảnh hưởng đến sẽ phi thiên độn địa tu sĩ đại quân. Nhưng mà sự thật tuyệt không phải như thế. Nếu như muốn đường vòng đến phía bắc công kích tam giác thành, tuyệt không phải dễ dàng như vậy, coi như thật vất vả vây quanh bên kia, biển rộng mênh mông phía trên, cũng vô pháp thành lập vững chắc hậu cần chi viện căn cứ. Nói cách khác, chi này thật vất vả đi vòng qua quân yểm trợ, trên thực tế chỉ có lực đánh một trận. Hoặc là nhất cử phá thành, hoặc là đánh một trận xong lập tức rút lui, trên biển cả cùng địch nhân đánh đánh lâu dài, hoàn toàn không thực tế. Hơn nữa còn phải đối mặt lấy trong thành quân coi giữ phản công kích, một khi bị ma quân gắt gao cắn, không cách nào kịp thời rút lui, nói không chừng liền toàn quân bị diệt. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không làm dạng này mạo hiểm sự tình liên quân liền ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời làm tốt dài vây lâu khốn chuẩn bị ở ngoài thành hạ trại ngày kế tiếp liên quân liền phát động thăm dò tính công kích ai ngờ một chút liền vào tới dưới thành kém chút liền công đi vào lập tức lọt vào trong thành quân coi giữ phản công kích song phương tinh nhuệ tiểu đội dưới thành nhiều lần chém giết một mực đánh tới trời tối lúc phân mới riêng phần mình bây giờ thu binh xa xa quan chiến trần tuyết băng hưng phấn nói trong thành phòng giữ không nghiêm xem ra ngày mai lại tăng cường tiến công liền có thể phá thành ngược lại là không có người phản bác nàng. Hôm nay thăm dò tính tiến công, tỏ rõ liền là một kết quả như vậy, tam giác thành ma quân cũng là Lâm Thời sửa chữa hợp lại cùng nhau, cũng không có thành lập được lưu loát chỉ huy hệ thống. Liên quân một đường nhanh chóng đẩy tiến vào, đại lượng ma quân nhao nhao tuôn ra vào thành bên trong, chỉ sợ trong thành quân coi giữ chỉ huy xây dựng chế độ cũng không từng sắp xếp như ý. Không có thành lập được hữu hiệu chỉ huy xây dựng chế độ địch nhân, nhân số lại nhiều, đơn binh lại tinh nhuệ thiện chiến đều chẳng qua là một đám người ô hợp. Ngày kế tiếp Trần Tuyết Băng tự mình đốc chiến, lấy Thái Cực Môn cùng Đại Trần nước tu chân tông môn đệ tử làm tiền phong. Lấy Thái Thượng Tông vì tiếp ứng, hướng Tam Giác Thành phát động tấn công mạnh. Cùng giống như hôm qua, liên quân lần nữa đánh tới thành chỉ phía dưới, làm cho trong thành quân coi giữ bảy trận xuất chiến, cùng liên quân dưới thành đại chiến. Dạng này đánh, liều chính là tiêu hao, quân coi giữ đạt được hộ thành đại trận chi viện có hạn, tự nhiên là có lợi nhất tại phe tấn công tác chiến hình thức hiển nhiên chỉ cần lại thêm một thanh kinh liền có thể đột phá ma quân phòng tuyến công vào trong thành trần tuyết băng vung vẩy lệnh kỳ không ngừng đem hậu bị đội đầu nhập tác chiến dưới thành chém giết càng thêm thảm liệt nhiều lần liên quân đều kém chút công đi vào thế nhưng là cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tắc từ đầu đến cuối không cách nào đột phá phòng tuyến cuối cùng trần tuyết băng giết đến hưng khởi mắt thấy màn đêm buông xuống cũng không có chút nào thu binh chi ý còn muốn tiếp tục đánh đêm Tiêu phàm quả quyết bây giờ thu binh, tại sao phải thu binh, chỉ cần lại hướng một lần, chỉ định có thể phá thành đối đây, Trần Tuyết Băng rất là bất mãn. Tiêu phàm lắc đầu, song nghi cao lại, nói, tình hình không đúng, không có đơn giản như vậy có cái gì không đúng. Tiêu phàm mắt nhìn tam giác thành, trầm giọng nói, ta quan sát hai ngày, mà quân kỳ thật cũng không có loạn. Chớ nhìn bọn họ một đạo phòng tuyến cuối cùng nhìn qua tràn ngập nguy hiểm, nhưng thật muốn muốn công phá, lại không hề dễ dàng bọn hắn chủ động ra khỏi thành ninh chiến, nhưng thật ra là nghĩ tiêu hao thực lực của chúng ta, tiếp theo cũng không nghĩ để tam giác thành hộ thành đại trận trực tiếp bại lộ tại quân ta công kích phía dưới. Cái này rõ ràng là nghĩ ngăn chặn chúng ta, ở đây đánh đánh lâu dài đánh đánh lâu dài. Bọn hắn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ còn sẽ có viện quân? Trần Tuyết Băng khẽ nói, khốn thủ cô thành, lại còn dám ra khỏi thành đánh phản đột kích, chủ động cùng liên quân liều tiêu hao, trừ phi biết rõ có viện quân, nếu không ai sẽ làm chuyện ngu xuẩn như thế. Tiêu Phàm nhíu mày nói, có lẽ chúng ta đánh giá thấp trong thành quân coi giữ thực lực, có lẽ là có mưu đồ khác. Tóm lại địch nhân muốn cùng chúng ta liều tiêu hao, chúng ta liền không thể như ước nguyện của hắn Trần Tuyết Băng nói. Đêm dài lắm mộng, ta nhìn vẫn là phải nhất cổ tác khí phá thành cùng nhau quan chiến kim qua môn tiễn môn chủ cũng phụ họa nói. Tiêu chân Nhân, Tại Hạ cũng đồng ý tuyết tiên từ cách nhìn, trước mắt sĩ khí quân ta cao, quân tâm có thể dùng xác thực hẳn là thừa này cơ hội tốt, cưỡng ép phá thành. Nếu không, một khi đánh thành rằng co trạng thái, rất dễ dàng làm hao mòn sĩ khí. Đóng quân tại kiên dưới thành, để phòng sư lão binh mệt tiêu phàm nghĩ nghĩ, nói. Hôm nay trước thu binh, ngày mai lại từ mảnh quan sát một chút trong thành tình hình lại nói thấy tiêu phàm quyết tâm đã định, mọi người cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Huyết chiến lại ngày, bạch bạch ném rất nhiều môn nhân đệ tử tính mệnh, lại chưa thể phá thành, tuyết tiên tử tâm tình, có thể nghĩ ngược lại là cho cửu công tử cung cấp một cái đại hiến ân cần cơ hội tốt. Hôm sau trời vừa sáng, tiêu phàm, trần tuyết băng, trừ cửu, tiễn môn chủ mấy tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, lái độn quang, lấy ẩn nấp chi thuật che lấp thân hình của mình khí tức, đằng không mà lên, bay lên không chung, trực tiếp ẩn thân ở cực cao trên trời cao, ở trên cao nhìn xuống, quan sát trong thành tình hình. Thành trì kẹp ở hai đầu liên miên bất tuyệt sơn mạch ở giữa, nam hẹp bắc rộng, trình hình tam giác hình, tam giác thành bởi vậy mà gọi tên cũng là ngay thẳng phải có thể. Lấy thành trì quy mô mà nói, tam giác thành tự nhiên không bằng bạch phân thành, nhưng cũng kéo dài rất rộng, có thể xưng thành lớn. Trong thành quy hoạch rất khá, trật tự giành mạch, mảy may cũng không thấy bối rối thái độ, đủ thấy trong thành ma quân kỳ thật đã sớm thành lập hoàn chỉnh chỉ huy xây dựng chế độ, thống ngự năng lực cực mạnh. Cái này hộ thành đại trận trận nhãn ở đâu? Trần Tuyết băng híp lại một đôi mắt phượng hỏi, không hề nghi ngờ, nàng cái này là nhớ tới Bạch Vân Thành phá thành chi chiến, nếu là có thể giống tại bạch vân thành như thế nhất cử phá hủy hộ thành đại trận trận nhãn kia thắng bại liền định thiên ma thiếu chủ đã chết tam giác thành bên trong cố nhiên còn có không ít nguyên anh hậu kỳ đại ma tôn lại ai đều không phải tiêu phàm đối thủ lấy tiêu phàm thần hồ kỳ kỹ không gian thuật muốn dẫn ba năm mấy tên đại tu sĩ cùng một chỗ tiến vào vào trong thành chắc hẳn không thành vấn đề vô dụng tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu song mi chăm chú vặn cùng một chỗ nói tam giác thành hộ thành đại trận thiết kế cùng Bạch Vân Thành hộ thành đại trận hoàn toàn khác biệt. Tòa này hộ thành đại trận phi thường phức tạp, chủ trận nhãn liền có 3 cái, thủy yếu trận nhãn vậy thì càng nhiều, có 15 cái nhiều. Nghiêm chỉnh mà nói, tam giác thành hộ thành đại trận là từ ba cái pháp trận tổ hợp mà thành. Mỗi cái pháp trận có một cái chủ trận nhãn, lại từ càng nhiều cỡ nhỏ pháp trận tạo thành vòng phòng hộ, bảo hộ cái này chủ trận nhãn. Muốn công phá cái này hộ thành đại trận, ít nhất phải triệt để hủy đi nó bên trong một cái pháp trận, hoặc là cơ bản phá hủy hai cái pháp trận. Mà muốn triệt để hủy đi nó bên trong một cái pháp trận, lại phải đem năm cái cỡ nhỏ pháp trận đồng thời phá hủy. Độ khó quá lớn, cơ vốn không có khả năng thành công. Trừ phi, trừ phi cái gì? Trần Tuyết Băng nhìn chằm chằm hỏi. Trừ phi chúng ta có thể sắp thành ngàn hơn vạn đồng đạo, đồng thời đưa vào thành bên trong, tập trung hết thảy lực lượng, tấn công mạnh nó bên trong một cái pháp trận, mới có thể trong thời gian ngắn nhất triệt để phá hủy nó. Trần Tuyết Băng không khỏi rất là ủ rũ, nói có thể đồng thời sắp thành ngàn hơn vạn tu sĩ đưa đi vào, kia còn cần phá hư bọn hắn pháp trận làm cái gì? Trực tiếp liền phá thành, cho nên nói, đánh tòa thành này, không có cách nào mưu lợi, chỉ có thể quy củ, tấn công mạnh cửa nam. Đánh vỡ hộ thành lồng ánh sáng, xông đi vào, mới là duy nhất phá thành chi pháp tiêu phàm nói, khẽ lắc đầu, thần sắc cũng chưa chắc nhiều vui vẻ. Trên thực tế, trận chiến tranh này đối tiêu phàm đến nói, thật là bị ép tham dự. Hắn thực tế không phải cái thích đánh trận người đối với thất dạ giới quy mô tiến công nam châu đại lục tiêu phàm biểu thị rất khó lý giải thất dạ giả giới tài nguyên tu luyện cũng không bần cùng mấy chục ngàn năm đến hoàn toàn có thể tự cấp tự túc không có xâm lược toa ma giới cũng giống vậy sống rất tốt dạng này dốc hết toàn lực hướng nam châu đại lục tiến công căn bản chính là tham lam tác quái chẳng lẽ hai cái liền nhau giao diện trừ chiến tranh cũng chỉ có chiến tranh liền không thể chung sống hòa bình bù đắp nhau nhưng tất cả những thứ này hắn đều không thể cải biến chỉ có thể phấn khởi nghênh chiến. Bây giờ muốn hắn hạ lệnh, thúc đẩy vô số tu chân đồng đạo cưỡng ép công thành, mắt thấy những người này thành tốt vẫn lạc, một cái tiếp một cái chết đi, dù coi như cuối cùng phá thành, tâm tình của hắn cũng rất khó cao hứng. Trừ cửu là chi kỷ của hắn, đối hắn suy nghĩ trong lòng, rõ như lòng bàn tay, thấp giọng nói. Nếu không chúng ta tự thân xuất mã, thành tất cả cao dài đồng đạo đều tập trung lại, tấn công mạnh một chỗ, hẳn là có thể có hiệu quả. Tiêu phàm vẫn như cũ lắc đầu, nói, cái kia không có dùng, hộ thành đại trận mất đi hiệu lực thời gian quá ngắn, mở ra lỗ hổng quá nhỏ, chúng ta đưa không đi vào bao nhiêu người. Một khi chờ bọn hắn phong bế cái này lỗ hổng, vào thành đồng đạo, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại làm như vậy cũng quá nguy hiểm, tập trung tất cả tu sĩ cấp cao, đồng thời xuất thủ, trong thời gian ngắn công phá hộ thành đại trận một góc, khẳng định là không có vấn đề. Nhưng cứ như vậy, mọi người nhất định cũng muốn tiêu hao rất nhiều chân nguyên, vạn nhất bị thành trung cao giai ma tu quy mô phản kích, Bất ngờ không đề phòng, rất dễ dàng tạo thành đại lượng tổn thương. Tu sĩ cấp cao không so đệ tử tầm thường, là duy trì cả chi liên quân mấu chốt. Một khi tu sĩ cấp cao xuất hiện đại lượng tử thương, chỉ sợ cả chi liên quân đều sẽ lập tức sụp đổ. Trước mắt ngoài thành đóng quân liên quân, liền binh lực mà nói, cũng không chiếm ưu. Trừ cửu cũng biết Tiêu Phàm nói rất có đạo lý, liền nói: "Vậy chúng ta ngay tại cái này cùng bọn hắn Tiêu Hao, cùng những người khác chạy tới, chậm rãi hình thành binh lực thượng ưu thế tuyệt đối." đến lúc đó chúng ta chính là bã đậu cũng nứt vỡ hắn lão mẫu heo cái bụng tiêu phàm chưa phát giác cười một tiếng lập tức nói cũng chỉ có thể như thế cùng ly hỏa tông vân đạo hữu bọn hắn chạy tới xem bọn hắn có không có cách nào đi cái này lão vân liền là hẹp hòi lốp bốp mấy khỏa ly hỏa đạn gắt gao che lấy không chịu ra bên ngoài móc lúc này nhưng không phải do hắn nhất định phải hắn móc ra trừ cửu xong trưởng nhẹ nhàng vỗ kêu lên sau mấy tháng ly hỏa tông đại trưởng lão mây minh bọn người cũng đuổi tới Tam Giác Thành. Đây đã là nhóm thứ ba tới tụ hợp liên quân bộ đội. Tam Giác Thành dưới, tập trung hai mươi mấy cái tông môn nhân mã, chính ma hai đạo đều có, riêng là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, liền có hơn 10 tên nhiều. Đa số bên trong môn phái nhỏ, cũng không thể có hậu kỳ đại tu sĩ tỏa chấn. Dù là như thế, đây đã là một chi sức mạnh hết sức mạnh. Nhưng mà Tam Giác Thành vẫn như cũ vững như thành đồng. Tiêu phàm bọn người chăm kế công thành, trong thành ma quân thủ ngự đúng phương pháp, không hề loạn lên chút nào, liên quân dưới thành di thi từng đống, từ đầu đến cuối đối tòa thành trì này không thể làm gì. Căn cứ tình báo, cái khác mấy đường truy kích và tiêu diệt đại quân cũng gặp phải tình huống tương tự. Ban đầu một đường cao ca mãnh tiến vào, lại đều tại tối hậu quan đầu, gặp cực kỳ ngoan cường chống cự, đánh thành rằng co trạng thái. Ly hỏa tông mây minh vừa đến, trừ cửu liền là đại hỷ, đi lên liền nắm chặt hắn, để hắn lập tức đem ly hỏa đạn lấy ra, đánh nát cái này tam giác thành chim vòng bảo hộ. Những ngày này, bó tay kiên dưới thành, đã sớm đem trừ cửu biệt suốt bệnh tới. Chớ nhìn hắn lặp đi lặp lại nhiều lần an ủi Trần Tuyết Băng, để nàng an tâm chớ vội, xe đến trước núi át có đường, kỳ thật hắn nhà mình trong lòng, càng thêm nghẹn đến kịch liệt. Cuộc chiến này, liền phải thống thống khoai khoai chém giết, ở đây liều tiêu hao, mắt thấy môn nhân đệ tử từng đám vẫn lạc, tính chuyện gì xảy ra. Nói đến, trừ cửu cùng mây minh cũng coi là lão giao tình, rất sớm đã quen biết, lúc trước trừ cửu ba cái hàng nhái ly hỏa đạn, chính là từ mây minh trong tay làm được. Đương nhiên, khi đó mây minh còn không phải ly hỏa tông đại trưởng lão, trong tay đầu cũng không có quá tốt mặt hàng, nếu không lấy hai người bọn họ giao tình, bán cho trừ cửu ly hỏa đạn, uy lực còn muốn càng hơn hơn phân. Bây giờ trừ cửu thân phận sớm đã nay không phải thích so, chính thức trở thành thái thượng tông thiếu chủ, mây minh liền càng muốn cho hắn mặt mũi. Nhưng mây minh cất giấu cái này mấy khỏa ly hỏa đạn. Cuối cùng nhưng lại không dùng tại tam giác thành, tình thế là tại đột nhiên cải biến mây minh bị trừ cửu dừng lại kẹp thương đeo gậy lời nói ép buộc ở không làm sao được chỉ phải đáp ứng đem còn sót lại mấy quả ly hỏa đạn đều ném cho tam giác thành mọi người nhất thời hưng phấn dị thường vây quanh mây minh đi tới lưỡng quân trận trước tiêu phàm truyền xuống tướng lệnh đem liên quân công thành bộ đội đều từ dưới thành rút về hàng nhái ly hỏa uy lực của đạn hắn là thấy tận mắt nghe nói vậy vẫn là cấp bậc không cao hàng nhái nhiều nhất chỉ có thể phát huy chính phẩm hai ba thành uy lực cái này chính phẩm ly hỏa đạn uy lực mạnh có thể nghĩ dù coi như hắn bây giờ đã đạt đến tại nguyên anh hậu kỳ trạng thái đỉnh phong cũng không dám chính diện tiếp nhận ly hỏa đạn một kích tại ly hỏa đạn oanh kích phía dưới hộ thành đại trận lồng ánh sáng có thể bị phá hư bao lâu thời gian còn khó nói lưu lại dưới thành những này đệ tử cấp thấp môn nhân lại là hẳn phải chết không nghi ngờ ngay cả một cái cũng không thể sống được xuống tới biết được mây minh muốn lấy ly hỏa đạn công thành không ít tông môn thế gia nhân vật đầu não nhao nhao hướng bên này tụ tập mà tới trong lúc nhất thời lướng quân trận trước tu sĩ cấp cao tụ tập mây minh người mặc hỏa hồng áo khoác đưa tay vuốt râu rất có mấy phần vẻ ngạo nhiên người cái lão nghiêu cái mũi liền không nên ở chỗ này làm bộ làm tịch động tác lưu loát điểm trừ cửu rất không kiên nhẫn thúc giục nói bao nhiêu năm người cái này gấp gáp mau bệnh tổng cũng không thể đổi tương lai thái thượng tông tác phong làm việc chỉ sợ phải lớn biến mây minh cùng hắn giao tình thâm hậu từ cũng sẽ không để ý, vừa cười vừa nói. Cổ tay khẽ đảo, một viên hỏa hồng sắc trứng gà lớn nhỏ viên cầu, liền nổi lên, tại hắn trong lòng bàn tay xoay tiết chuyển động. Một cỗ hủy diệt khí tức, phun ra ngoài, nguyên bản cười cười nói nói, nghị luận ầm ý tu sĩ cấp cao nhóm đồng loạt ngậm miệng lại, từng cái bình thức tính khí, gắt gao tiếp cận kia hỏa hồng viên cầu, ai cũng không dám lên tiếng nữa. Tựa hồ sợ một hơi thở lớn, liền sẽ đem ly hỏa đạn dẫn bạo, mọi người chết không có chỗ trôn ngay cả tiêu phàm hai mắt đều nhẹ nhàng hít mắt một chút. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn tiếng xé gió chuyển đến, mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hỏa hồng phù lục, từ nơi xa phá không mà đến, ô ô kêu to, 10 điểm khẩn cấp. Nhìn dặm phù, mọi người liếc thấy được đi ra, đây là liên quân để mà liên lạc quân tình nhìn dặm truyền âm phù, nhưng khẩn cấp như vậy, lại là phi thường hiếm thấy, chỉ có quân tình nguy như trồng trứng thời điểm, mới có thể dùng được. Thế nhưng là, hiện tại các nơi tình thế tốt đẹp, ngay tại đối ma quân tiến hành sau cùng bao vây tiêu diệt công kích, quân tình sao sẽ xuất hiện dạng này đại nghịch chuyển. Tiêu phàm nâng tay khẽ vẫy, nhìn dặm phù rơi vào trong tay hắn, thần niệm khắp nơi, nhìn dặm phù ẩm vang nổ tung, truyền ra Âu Dương Thiên hoảng loạn tiếng kêu. Tiêu đạo hiếu, tình hình không ổn, mà đại quân người đột kích, Bạch Vân Thành đã bị công phá. Mọi người nhất thời sắc mặt đại biến, hai mặt nhìn nhau. Tại trong truyền âm phù, Âu Dương Thiên nói được rõ ràng, Bạch Vân Thành bỗng nhiên lọt vào đại đội ma quân tập kích, Quân coi giữ còn không tới kịp chống cự, hộ thành đại trận đột nhiên trong nháy mắt sụp đổ, mất đi tác dụng, vô tận ma quân chen chúc mà vào, thật giống như trước đó không lâu liên quân công phá bạch vân thành đồng dạng, bị đánh trở tay không kịp. Âu Dương Thiên nói, đây là ma quân đã sớm kế hoạch tốt đại âm mưu, ma quân rút lui trước đó, liền đã tại hộ thành đại trận trận nhãn bên trên động tay động chân, chỉ cùng ma quân quy mô phản công thời điểm, liền bỗng nhiên dẫn phát. Âu Dương Thiên cùng Hoàng Tuyền thiếu quân vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ có thể lập tức rút lui. Bây giờ Bạch Vân Thành quân coi giữ ngay tại hướng tam giác thành bên này gần lại khép, phía sau là che khuất bầu trời, vô cùng vô tận thất dạ giới truy sát đại quân. Chúng kế, đây là mọi người đang sau khi nghe xong truyền âm phù về sau phản ứng đầu tiên. Mà lại là bên trong cái cực lớn cái bẫy. Ngay từ đầu, Bắc Ninh bán đảo chính là cái túi trận, mà quân sở dĩ không có một hơi đem Bắc Ninh bán đảo Nam Châu tu sĩ chém giết hầu như không còn, cũng không phải là thực lực bọn hắn không tốt, mà là cố ý vây mà không giết, dẫn dụ Nam Châu Đại Lục viện quân tới, tái thiết một cái to lớn túi trận, đem tất cả viện quân đều bọc đánh đi vào, ở đây tận diệt. Đây là điển hình vây điểm đánh viện binh, mà lại khẩu vị cực lớn. Nếu như có thể đem viện quân toàn bộ tiêu diệt, hoặc là chỉ ít tiêu diệt tuyệt đại bộ phân, đối Nam Châu Đại Lục tu chân giới, chính là một cái đả kích chí mạng. Đơn thuần lấy thực lực mà nói, trừ ra những cái kia ngộ linh kỳ lão tổ không tính, chạy tới nơi này viện quân, cũng không thể xem như các đại tông môn chủ lực. Tỷ như nói Thái Thượng Tông có 4 năm tên hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ phái ra thiếu tông chủ trừ cửu lĩnh đội, có khác một tên đại tu sĩ thì lãnh binh tiến về nguyên linh giáo bên kia trợ chiến. Tương đối mà nói, tiến về nguyên linh giáo bên kia trợ chiến binh lực càng thêm cường đại. Dù sao bên kia mới là chiến trường chính, Bắc Ninh bán đảo bên này, có thể phái ra dạng này quy mô viện quân, đã đầy đủ. Còn lại đại tu sĩ, thì tỏa chân bản tông, chẳng những Thái Thượng Tông là an bài như thế, Thái Cực Môn, Hạo Thiên Tông, cửu âm quốc cùng cũng là như thế. Nhưng mà chỉ có thực lực hùng hậu siêu cấp tông môn mới có thể dạng này ngay ngắn rõ ràng phân phái nhân thủ, đối với bên trong môn phái nhỏ cùng tu chân thế gia đến nói, phái đi bên này viện quân, lại là chủ lực. Tỷ như kim qua môn tiễn môn chủ liền tự mình ở đây, toàn bộ kim qua môn, chỉ có hắn cái này một vị nguyên anh hậu kỳ cao thủ. Một khi tiễn môn chủ ở đây vẫn lạc hoặc là trọng thương, đối kim qua môn đến nói, tuyệt đối là chí mạng. Cái khác thực lực không đủ bên trong môn phái nhỏ cũng là như thế, thực lực yếu hơn tu chân thế gia, vậy liền lại càng không cần phải nói. Càng khẩn yếu hơn chính là, nếu như viện quân ở đây toàn quân bị diệt, đối toàn bộ Nam Châu đại lục tu chân giới sĩ khí, đều là hủy diệt tính đả kích. Không ít bên trong môn phái nhỏ cùng tu chân thế gia từ đây sẽ không ngượng dậy nổi, dù coi như là thái thượng tông thái cực môn dạng này siêu cấp tông môn, cũng sẽ thụ sáng tạo rất nặng, từ nay về sau, chỉ sẽ tử thủ nhà mình một mẫu ba phần đất, cũng không tiếp tục đi quản những tông môn khác nhàn sự, rất dễ dàng bị ma quân tập trung tuyệt đối binh lực, tiêu diệt từng bộ phận. Ở đây tu sĩ cấp cao, đều đều là cơ trí hơn người hạng người, nháy mắt liền nghĩ thấu trong đó khớp nối, càng là từng cái thần sắc đại biến, đồng loạt đem ánh mắt định tại tiêu phàm trên mặt. Tiêu phàm cũng giống vậy chấn kinh, nhưng mà trong lúc này, lại quyết không thể thất kinh, lúc này hít sâu một hơi, đem khuấy động tâm tình đè nén xuống, trầm giọng nói. Các vị đạo hiếu, việc đã đến nước này, mọi người không thể kinh hoàng. Chúng ta càng là thất kinh, thì càng chính giữa ma quân ý muốn. Mặc kệ những này ma nhân đến cỡ nào hung ác xảo trá, đánh trận cuối cùng so đấu chính là thực lực. Trừ cửu lập tức phụ họa, kêu lên, tiêu trưởng giáo nói đến lại đối cũng không có, hiện đặt vào chúng ta một triệu đại quân ở đây, ma nhân muốn một ngụm nuốt vào, không có một bộ tốt sang lợi, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ chư vị yên tâm, chỉ cần chúng ta ở đây đứng vững, Âu Dương Tông Chủ, Phương Tông Chủ, Trần Trưởng Giáo, hứa tông chủ, cửu âm thiên vương những này tiền bối, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, nhất định sẽ toàn lực ứng phó tới cứu viện chúng ta tiêu phàm chậm rãi nói. Nghe xong lời này, mọi người lập tức liền an định lại. Không phải sao, hạo thiên tông, thái thượng tông, thái cực môn, hoàng tuyền thần điện, cửu âm quốc thiếu chủ, đều bị vây ở Bắc Ninh bán đảo, những cái kia ngộ linh kỳ lão tổ, tuyệt đối sẽ ngồi không yên. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đồng tâm hiệp lực, thủ vững trận địa tiêu mỗi chuyện xấu nói trước, Tại cái này quan trọng quan khẩu, ai nếu không phục từ chỉ huy, tự tiện làm việc, hoặc là lâm trận bỏ chạy, vậy coi như đừng trách Tiêu Mỗ không khách khí. Bất kể là ai, Tiêu Mỗ tất lấy tính mệnh của hắn một lời đến đây, Tiêu Phàm lấp lánh ánh mắt, tại mọi người trên mặt một quét qua qua, ánh mắt thanh lãnh. Mọi người không khỏi trong lòng đột nhiên nhảy một cái, vị này nhất quán ôn tồn lễ độ vô cực môn trưởng giáo, nguyên lai khởi sướng hung ác đến, đồng dạng khiến người gan chiến tâm kinh. Trước mặt mọi người nói ra dạng này ngoan thoại đến, dù coi như là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, trong lòng cũng phát mau. Trừ cửu lập tức ôm quyền không người, cao giọng nói. Thái thượng tông trừ cửu, nguyện phụng tiêu trưởng giáo hiệu lệnh, cùng ma quân tử chiến đến cùng, tuyệt không nói lui. Như làm trái này thề, thiên chu địa diệt, lúc này, trừ cửu tự nhiên là không giữ lại chút nào ủng hộ tiêu phàm, kỳ thực cũng là vì nhà mình suy nghĩ. Nếu không thể đồng tâm hiệp lực, tử thủ trận địa, chỉ cần phòng tuyến một sụp đổ, tất cả mọi người chết không có chỗ chôn trần tuyết băng hừ lạnh một tiếng nói không có gì đáng sợ thất dạ giới ma nhân cũng bất quá là hai cái bả vai gánh một cái đầu pháp bảo lướt qua như thường hôi phi yên diệt cuộc chiến này nha luôn luôn muốn đánh mới có thể thắng không nghe nói đầu hàng chạy trốn cũng có thể thắng vị này tuyết tiên tử hào sảng khí quyển cân quắc càng hơn mày dâu mời tiêu trưởng giáo hạ lệnh nhìn thấy nơi xa lộ gia hộ vệ đại trận xâm nghiêm khí tức chính đang cuộn trào mãnh liệt mà đến ma quân thủ lính cũng lấy làm kinh hãi Rốt cục ngừng lại, ma quân đại đội trước tiến vào, ngay tại chỗ ngừng lại. Mấy ma quân thủ lĩnh ngừng tại giữa không trung, nhìn về phía liên quân trận địa, xong nghi nhíu chặt. Một tên tóc đỏ ma nữ kinh ngạc nói: "Cái này tên hộ vệ đại trận phi thường cường đại, không giống lắm là Lâm Thời bố trí. Chẳng lẽ bọn hắn đã sớm dự liệu được có một ngày như vậy, tại mình doanh địa bố trí tốt hộ vệ đại trận. Đã sớm dự liệu được, kia khả năng không lớn, nếu thật là dự liệu được sẽ có một ngày như vậy." Bọn hắn đã sớm rút lui, nơi nào sẽ còn đần độn lưu tại nơi này. Đoán chừng chi này Nam Châu quân đội thủ lĩnh là cái cẩn thận người, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, lúc này mới dự đoán bố trí tốt hộ vệ đại trận. Ở giữa tên kia ma nhân thủ lĩnh, đầu đầy quan xoắn tóc trắng, nghe vậy lắc đầu, nói: "Tên này tóc trắng ma nhân thủ lĩnh phân tích, cơ bản cũng là sự thật." Tại kiến thức đến tam giác thành cường đại lực lượng phòng ngự về sau, Tiêu Phàm trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an. Lo lắng lọt vào trong thành ma quân phản công kích, không cẩn thận bị hướng loạn doanh trại quân đội, tổn thất chỉ là phụ, mấu chốt là áp chế động nguyện khí. Đánh trận, đa số thời điểm đánh chính là sĩ khí. Sĩ khí một tử, cuộc chiến này khỏi phải đánh, đã thua hơn phân nửa. Suy đi nghĩ lại về sau, tiêu phàm quyết định tại doanh địa bốn phía bố trí hộ vệ đại trận. Lấy hắn tại trên trận pháp cao thâm tạo nghệ, muốn kiến tạo một cái uy lực mạnh mẽ lâm thời tính hộ vệ đại trận, độ khó cũng không lớn có rất nhiều nhân lực vật lực cung cấp hắn điều phối, trong một tháng, cái này tên hộ vệ đại trận liền xây lên, lại trải qua hai tháng không ngừng hoàn thiện, cả tên hộ vệ đại trận liền ra dáng. Mặc dù còn so ra kém tam giác thành hộ thành đại trận uy lực, nhưng ở không tiếc linh thạch toàn lực mở ra dưới tình hình, uy lực mạnh, thực tế không thể khinh thường. Nghe nói, chi này liên quân thủ lĩnh chính là cái kia vô cực môn tiêu phàm, người này, thế nhưng là nhân vật lợi hại, ngay cả thiên ma thiếu chủ đều chết tại trong tay hắn, thực tại không thể khinh thường. Chúng ta hay là cẩn thận là hơn tóc trắng ma nhân bên trái một tên đại hán vạm vỡ nói. Người này hình thể cực đại, nhìn qua uy mãnh vô so, ai ngờ lại là cái tính tình cẩn thận. Hắc hắc, hắn lợi hại hơn nữa thì sao? Một người chết, có cái gì đáng sợ tóc đỏ ma nữ cười lạnh nói, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười khinh thường. Lời này, lại là không người phản bác, vô luận là ai, giết thiên ma thiếu chủ, thiên ma đạo tổ đều tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm muộn sẽ lấy nó tính mệnh cái này không chỉ là sư đồ tình thâm còn liên quan đến thiên ma đạo mặt mũi nói không chừng thiên ma đạo tổ đã khởi hành ngay tại chạy đến nam châu đại lục trên đường chí ít hắn hiện tại còn không phải người chết phát đạo hữu nói không sai hay là cẩn thận là hơn tóc trắng ma nhân nhẹ nói bất kể như thế nào đánh vẫn là phải đánh đi tóc đỏ ma nữ kêu lên cái này hiển nhiên coi như hắn lợi hại hơn nữa mạnh sát cũng là một người nhiều nhất có thể tự mình rời khỏi cái này rất nhiều môn nhân đệ tử lại đều nhất định phải lưu lại tính mệnh tóc trắng ma nhân hừ một tiếng nói hắc hắc tại sao phải để hắn rời khỏi vì cái gì không giữ hắn lại đến chúng ta nếu là giết hắn đạo tổ nơi đó nhưng không biết có bao nhiêu thưởng xuống tới một cái thâm trầm thanh âm bỗng nhiên vang lên biết bao phiêu miểu lại không thấy bóng dáng cao lớn ma người nói hủy huynh các ngươi ám ảnh tộc ẩn nấp thần thông mặc dù cao minh cũng vẫn là cẩn thận chút tốt. Thiên ma thiếu chủ gì cùng cao minh, đều chết ở trong tay người nọ. Cũng không nên bởi vì ham ban thưởng, thanh mình cũng mắc vào kia thâm trầm thanh âm cười lạnh nói. Hùng đạo hiểu, người thật đúng là chú ý cẩn thận cực kỳ. Hắn cùng thiên ma thiếu chủ giao thủ thời điểm, chúng ta ai cũng không có thấy tận mắt đến, ai biết hắn là thế nào chiến thắng. Có lẽ là đầu cơ trục lợi đâu, ta còn liền không tin, hắn thật có ba đầu sáu tay phải không? Nhìn ra được, người này cũng là kiệt ngạo bất tuần tính cách thật có ba đầu sáu tay cái kia đã chết rồi cao lớn ma nhân thấp giọng nói giống như là tự lẩm bẩm thanh âm ép tới cực ngọn nguồn cũng không biết kia hủy huynh có nghe hay không bên này toa tại liên quân đội ngũ trên không cũng đang tiến hành một trận đối thoại âu dương đạo hiếu tình hình đến cùng như thế nào có người không kịp chờ đợi hướng âu dương thiên đặt câu hỏi đi cả ngày lẫn đêm trốn đến nơi đây cùng tiêu phàm bọn người tụ hợp là Bạch phân Thành quân coi giữ một bộ phân, không đủ bốn phần có một. Nó dư các bộ quân coi giữ, theo Âu Dương Thiên miêu tả, không ít không có có thể kịp thời phá vây, chết tại ma nhân thủ hạ, còn có mấy cỗ khá lớn, xông ra vòng vây, hướng địa phương khác nhau đào tẩu. Mục đích đương nhiên là Nam Châu liên quân tụ tập mấy nơi. Tận mắt chứng kiến tiêu phàm đại chiến thiên ma thiếu chủ thần thông về sau, Âu Dương Thiên không chút do so dự, lựa chọn hướng tiêu phàm dựa sát vào nếu như nói cái này bắc ninh trên bán đảo còn có một nơi tương đối an toàn đó chính là có tiêu phàm ở địa phương mảnh bàn về đến tiêu phàm vẫn là hắn cô phụ đâu bất quá loại này quan hệ thân thích hai người đều rất tự giác ngậm miệng không nói tránh khỏi âu dương thiên xấu hổ tiêu trưởng giáo đây là cái vòng lớn bộ có người vội vã hướng tiêu phàm nói người này cũng là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ đi theo âu dương thiên bọn người cùng một chỗ từ bạch vân thành trốn đến nơi đây sớm đã thất kinh sắc mặt trắng bạch Tiêu phàm khoát tay áo, nói, không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta thủ vững nơi đây, viện binh rất nhanh liền sẽ chạy tới đúng đúng. Người này nhìn một chút bên người Âu Dương Thiên, Hoàng Tuyền Thiếu Quân, Trừ Cửu, Trần Tuyết Băng bọn người, lập tức liền liên tục gật đầu, thở phào một hơi, cảm thấy an tâm không ít. Đúng lúc này, ô ô tiếng kèn vang lên, mọi người vội vàng nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy xa xa ma quân, lại đã chậm rãi lái về phía trước động, tiên phong bộ đội dơ cao binh khí, hướng bên này đánh tới rồi giết tiếng nghị luận im bặt mà dừng. tất cả mọi người nhìn về phía tiêu phàm. tiêu phàm giơ tay phải lên, trầm giọng nói: khởi động hộ vệ đại trận vâng. khởi động hộ vệ đại trận sau lưng một tên nguyên anh sơ kỳ trưởng lão liền là vung vẩy lệnh kỳ đem thống xoáy hiệu lệnh truyền xuống dưới. một trận trầm thấp tiếng ông ông vang lên, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại pháp trận chi lực bay lên, nháy mắt liền đem tất cả mọi người bao khỏa trong đó. nguồn sức mạnh này mười điểm nhu hòa, lại cuồn cuộn không dứt, tựa hồ vĩnh viễn không ngừng hậu quân vào chỗ, tiêu phàm lại lại xuống lệnh, mặc dù là tu chân giới chiến tranh, cùng phàm tục thế giới chiến tranh hay là có không ít chỗ tương thông. Tiêu phàm quy củ, đem toàn quân chia làm năm quân, chung quanh bên trong, phân thủ trận cước, bộ xiết nghiêm chỉnh Lâm chiến thời điểm, trương pháp ngay ngắn, không đến bối rối. Hậu quân nguyên là đội dự bị, tương đối mà nói, yếu nhất nhỏ, bây giờ địch nhân bỗng nhiên từ phía sau đánh tới, hậu quân lập tức liền biến thành tiền đạo. Tại tiêu phàm dưới nghiêm lệnh, năm quân vẫn như cũ phân chú các nơi tiền quân cùng trái phải hai quân đối mặt tam giác thành trận cước vững chắc quyết không cho phép khinh động nghiêm phòng trong thành phối hợp ma quân đại đội ra khỏi thành phản đột kích đến lúc đó hai mặt thụ địch lại là khó mà ngăn cản duy chỉ có trung quân điều động một nhóm nhân mã hướng về sau quân bên này gấp rút tiếp viện hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng không hề loạn lên chút nào tại tiêu phàm mệnh lệnh phía dưới vô số cấp thấp tu sĩ nhao nhao vào chỗ đều cầm binh khí pháp khí, trận địa sẵn sàng. Đại quy mô chiến tranh, cùng các tu sĩ ngày bình thường hành tẩu giang hồ khác nhau rất lớn. Hành tẩu giang hồ thời điểm, những này đệ tử cấp thấp trang bị đều là cả công lẫn thủ pháp bảo pháp khí, bình thường số lượng sẽ không quá nhiều. Dù sao liền xem như siêu cấp tông môn, lại tài đại khí thô, cũng không thể vì môn hạ đệ tử cấp thấp mỗi người đều trang bị rất nhiều pháp bảo pháp khí. Nhưng chiến tranh thời điểm, trang bị các loại pháp bảo pháp khí lại số lượng không ít, mà lại uy lực cực lớn, bất quá hiệu dụng lại rất đơn một. Pháp bảo như thế pháp khí, các đại tông môn có thể thành tốt luyện chế, tương đối mà nói, liền muốn đơn giản hơn nhiều. Đại quân chém giết, thành trên ngàn vạn người tác chiến, pháp bảo như thế pháp khí mới dùng được. Số lượng đủ nhiều đệ tử cấp thấp, đồng thời thúc đẩy một loại pháp bảo pháp khí, nháy mắt bạo phát đi ra to lớn lực sát thương, so với bọn hắn cảnh giới cao hơn nhiều tu sĩ cấp cao nếu như né tránh không kịp, thậm chí khả năng bị tại chỗ diệt sát. Rất nhanh, mà quân bộ đội tiên phong bắt đầu gia tăng tốc độ. Chi này bộ đội tiên phong là kỵ binh, vô số thân hình cao lớn, vượt qua một trường xấu xí ma nhân, cưỡi một loại như sói không phải sói, như hổ không phải hổ, trường dài ba, bốn trường cự hình quái thú, trong tay nắm lấy một chủng loại như nỏ cơ binh khí, nhân thú đều đều người khoác trọng giáp, bắt đầu chạy, giáp lá đụng vào nhau thanh âm dày đặc vang lên, tiếng len keng nối thành một mảnh. Mặc dù chỉ có mấy vạn cưỡi, nhưng cũng khí thế phi phàm, theo sát lấy tiêu phàm sau lưng tên kia nguyên anh sơ kỳ truyền lệnh trưởng lão cờ lệnh trong tay dơ lên cao cao thần sắc khẩn trương bình thức tĩnh khí chờ đợi lấy tiêu phàm kế tiếp mệnh lệnh đã tiến vào trận vị đệ tử cấp thấp nhóm càng là liền nghiêm mặt một cái so một cái khẩn trương một cái so một cái chuyên chú giết khó khăn lắm tới gần chạy tại phía trước nhất ma kỵ thủ lĩnh mở ra huyết bồn đại khẩu một tiếng mơ hồ không rõ giống to phía trước nhất mấy ngàn ma kỵ đồng thời giơ lên trong tay nỏ cơ vặn xuống sắt răng, siêu siêu âm thanh bên trong, hướng về liên quân hậu quân trận địa bắn ra hơn 10.000 mai đen như mực tên nỏ. Những này tên nỏ tự nhiên xa không phải phàm tục quân đội tên nỏ có thể so sánh, dài đến hơn một trượng, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền bắn tới phụ cận. Một mùi tanh hôi, đập vào mặt, mọi người muốn ói. Không thể nghi ngờ, nỏ trên tên rèn luyện kịch độc chi vật. Đúng lúc này, nhìn như hào không dị dạng hậu quân trận địa phía trước, bỗng nhiên nhấp nhoáng một vòng đỏ tươi quang trạch, tựa như lộng lẫy vô so pháo hoa, chợt lóe lên. Khí thế hùng hổ phóng tới hơn 10 ngàn mai tên nỏ, bị cái này hoa mỹ pháo hoa đảo qua, đảo mắt liền biến thành từng sợi khói đen, biến mất ở trong hư không. Ở phương xa quan chiến tóc trắng ma nhân cùng ma quân thủ lĩnh, không khỏi đồng thời nhíu mày. Cái này lâm thời kiến tạo hộ vệ đại trận, uy lực vậy mà như thế cường đại. Hàng thứ nhất mấy ngàn ma kỵ bắn qua tên nỏ về sau, liền là một nhóm đầu thú, to lớn ma thú hướng về hai bên phải trái một phân, hướng phía sau thối lui, vì hàng thứ hai ma kỵ chống đi vị trí. Mấy chục ngàn ma kỵ, trung phân người sắp xếp, một nhóm tiếp một nhóm ra tốc vào tới trước, bắn xong tên nỏ về sau, liền là xoay chuyển, nhường ra vị trí. Ngược lại là cực kỳ tiêu chuẩn kỵ binh tác chiến hình thức. Tiếng chân như sấm, tên nỏ như mưa, khí thế kinh người. Nhưng mặc kệ bọn hắn tên nỏ lợi hại đến mức nào, từ đầu đến cuối đều không thể xuyên qua hộ vệ đại trận phòng hộ, ở nửa đường bên trên liền biến thành cho bụi khi nhóm thứ ba ma kỵ bắn ra tên nỏ về sau, đẩy chuyển đầu thú hướng hai bên mà đi, nhóm thứ tư ma kỵ bắt đầu gia tăng tốc độ thời điểm, tiêu phàm nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Truyền lệnh trưởng lão trùng điệp đem lệnh kỳ vung xuống dưới. Liên quân hậu quân trận địa bộc phát ra một trận kinh thiên động địa hò hét, vô số pháp bảo pháp khí phóng lên tận trời, hướng về tốc độ cao nhất sông về phía trước ma kỵ binh phách đầu cái não liền đập xuống. Những này pháp bảo pháp khí là chiến đấu loại hình, luyện chế phải tương đối thô giáp, nhưng chuyên thi một loại công kích uy lực cực mạnh. Mắt thấy mấy ngàn mai pháp bảo pháp khí vào đầu rơi đập, mà Kỵ binh cũng không hoảng loạn, tay trái vừa nhấc, hắc mang lấp lánh, mỗi tên ma Kỵ binh trên cổ tay đều thêm ra một mặt màu đen khiên tròn, đem nửa người che lấp tại hạ. Pháp bảo pháp khí nhao nhao nện xuống, lập tức ầm ầm nổ vang, bụi đất bay dương, vô số tiếng hét thảm vang lên. Một lát sau, khói bụi tan hết, ma Kỵ binh trận liệt cũng không có như là trong dự tưởng như thế, bừa bộn đầy đất. Mặc dù có không ít ma kỵ binh bị pháp bảo pháp khí nện xuống tòa kỵ, thủ thương mất mạng, lại không kịp tổng số một thành. Đại bộ phận phân ma kỵ binh vẫn như cũ duy trì đội ngũ. Những này ma kỵ binh cấp bậc mặc dù không cao, lực phòng ngự lại là cực mạnh. Nhân thú đều đều khoác trọng giáp, pháp bảo tầm thường pháp khí, rất khó đối bọn hắn tạo thành trí mạng tổn thương. Hơi hoảng hốt loạn về sau, liền là một lần nữa chỉnh đốn đội ngũ, cuồng hống lấy lần nữa hướng liên quân trận địa phát động xung kích. Ma quân trong trận thổi lên kèn lệnh, lại là đại đội hẹn hơn 10 vạn ma quân, bắt đầu trước ra. Cái này một nhóm ma quân thì là trọng giáp bộ binh. Cùng đánh tiên phong ma kỵ binh đồng dạng, cấp bậc cũng đều không cao, nhưng từng cái người khoác ngân giáp, toàn thân cao thấp đều bị bao khỏa tại giáp trụ bên trong, chỉ lộ ra con mắt cái mũi miệng một đường, tay cầm thật dài ném súng, bước chân âm vang, giáp lá đinh đương. Âm vang hướng về phía trước, quan chiến liên quân thủ lĩnh, phần lớn hơi biến sắc. Dạng này một nhóm đề giai ma nhân, tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, bọn hắn giật mình là thất dạ giới đối trận chiến này công tác chuẩn bị, làm được so với bọn hắn mạo xưng phân nhiều. Dạng này hơn 10 vạn trọng giáp chiến sĩ, Nam Châu đại lục bất kỳ một cái nào tông môn đều là không có. Nam Châu đại lục tông môn, bồi dưỡng đều là hành tẩu giang hồ tu sĩ, chuyên chú vào tự thân tu hành. Mọi người không phải vì chiến tranh mà tổ kiến tông môn. Giao diện đại chiến Tuyệt đối không phải là tu chân giới trạng thái bình thường. Nhưng mà không thể phủ nhận, dạng này trải qua thời gian dài huấn luyện, người khoác trọng giáp, bày trận mà chiến 100.000 giáp sĩ, nó sức chiến đấu mạnh. Tuyệt không phải 100.000 cùng giai đám ô hợp có khả năng đối kháng. Liên quân 100.000 tu sĩ, nếu như đơn độc cùng dạng này 100.000 giáp sĩ giao đấu, giao chiến nhiều nhất hai cái hiệp, 100.000 tu sĩ liền sẽ sụp đổ, lọt vào nghiêng về một bên đổ sát. Cái này 10 vạn tầng bọc thép sĩ chia 20 sắp xếp mỗi sắp xếp 5.000 người, tại ma kỵ binh về sau, hướng liên quân trận địa ném ra tay bên trong thật dài ném súng. Lần này, hộ vệ đại trận không có đem tất cả ném súng đều cản lại. Ném súng so ma kỵ binh tên nỏ lực phòng hộ càng mạnh. Hào quang lóe lên về sau, hơn phân nửa ném súng hóa thành khói xanh, nhưng vẫn là có tiểu bộ phân xuyên qua hộ vệ đại trận màn sáng. Ném đến liên quân hậu quân trên trận địa, ầm vang nổ tung, lập tức tiếng hét thảm liên tiếp, tàn chi thịt nát tứ tán bay vụt, hậu quân trận địa lập tức loạn cả một đoàn liên quân quân đội đều là lâm thời xây dựng huấn luyện độ cực kém có thể làm cho bọn hắn ngay ngắn trật tự cấu thành một đạo phòng tuyến liền đã rất không tệ tại không có lọt vào đả kích thời điểm cũng là có thể phục tùng mệnh lệnh tiến thối có thứ tự bây giờ bỗng nhiên lọt vào trọng kích không ít người bị nổ phấn thân toái cốt phòng tuyến lập tức liền loạn may mà ma quân là công kích từ xa nếu như là tấn công chỉ cái này vừa loạn cũng đủ để cho ma quân đột phá liên quân phòng tuyến Lĩnh đội tu sĩ cấp cao liên thanh quát tháo, thật vất vả mới đứng vững trận cước, còn sống các tu sĩ nơm nớp lo sợ trở lại ban đầu vị trí, bất qua thất kinh thần sắc, để tiêu phàm những này đại thủ lĩnh gặp một lần phía dưới, đều kìm lòng không đặng cảm thấy uể oải. Muốn huấn luyện tốt dạng này một nhóm đám ô hợp, không có thời gian 3 năm năm, kia là tuyệt đối làm không được. Mà lại, còn muốn các đại tông môn chung sức hợp tác. Lão Vân, người kia ly hỏa đạn còn giữ làm gì? Thường bọn hắn ăn, cũng áp chế áp chế nhuệ khí của bọn họ. Trừ cửu thấy trong lòng ấm ức, Triều Vân Minh quát. Mây Minh tính cách, kỳ thật cùng trừ cửu không sai biệt lắm, cũng là nóng nảy phích lịch tính tình, đã sớm bị ma quân phách lối làm cho 10 điểm không vui, nghe vậy gật đầu một cái, hung hăng nói. Tốt, vậy liền để bọn hắn kiến thức một chút ta Nam Châu Đại Lục liên quân lợi hại. Mọi người cùng kêu lên xương thiện, Mây Minh ống tay áo lắc một cái, hồng mang lấp lánh, một kiện hỏa hồng pháp bảo bay ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người đoàn người nhìn kỹ lại, xác thực một đầu hỏa hồng sắc hình ống vật, dài ước chừng 6 thước, quản trên thân điêu khắc hai đầu dương nanh múa vuốt màu đỏ dao long, ống miệng đường kính ước chừng có trứng gà lớn nhỏ, toàn thân lộ ra một cỗ nóng bỏng tinh viêm khí hơi thở. Mọi người thấy thế, người nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút không hiểu thấu, không biết cái này là loại nào bảo vật. Mây Minh cười hắc hắc, nói, đây là hỏa long pháo, chuyên môn dùng để phát xạ ly hỏa đạn mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu Phàm vẫn không khỏi phải không còn gì để nói. Pháo cối, thứ này, chính là cái pháo cối, hoặc là căn bản chính là cái súng phóng lựu đạn. Tại những này toa ma giới tu sĩ cấp cao trong mắt, lại tựa hồ như vô so mới lạ. Kỳ thật cũng khó trách, tại một cái tu chân văn minh cao độ phát đạt giao diện, văn minh khoa học kỹ thuật là không thể nào hưng thịnh. Địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật sở dĩ có thể hưng khởi, là bởi vì ngàn năm trước tu chân văn minh xuống dốc, lúc này mới từ trong khe hẹp ló đầu ra tới. Mây Minh khoát tay chặn lại, tô này màu đỏ hỏa long pháo liền chậm rãi lên tới không trung, nhấc tay bắn ra, một cái trứng gà lớn nhỏ hỏa hồng ly hỏa đạn bắn ra, bắn tiến vào hỏa long pháo họng pháo. Mây Minh tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải bấm tay gảy nhẹ, một đạo pháp quyết đánh vào đến hỏa long pháo dưới đáy, chỉ thấy thon dài thân pháo bên trên, hồng mang lấp lánh, một cỗ xa so lúc trước càng thêm nóng bỏng khí lãng, cuồn cuộn mà ra, đứng được hơi gần một chút nguyên anh tu sĩ, từng cái vận khởi pháp lực chống cự cỗ này nóng bỏng. Bất quá mặt ngoài đương nhiên sẽ không mang ra, miễn cho gây người chê cười. Oanh một tiếng, một cỗ mắt trần có thể thấy sóng lửa, hướng bốn phương tám hướng phồng lên mà đi. Họng pháo lóe lên, chỉ thấy hỏa hồng ly hỏa đạn bắn ra, mang theo thật dài nhọn tiếng khóc, xuyên vân phá vụ, hướng xa xa ma đại quân người bay đi, nhanh như thiểm điện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bình thức tĩnh khí, gắt gao tiếp cận kia sớm đã hóa thành một cái chấm đen nhỏ ly hỏa đạn, ngay cả không dám thở mạnh một cái ly hỏa đạn trực tiếp bay đến tiền đạo mấy chục ngàn ma kỵ binh cùng 10 vạn tầng giáp ma binh phía trên. Không ít ma binh đều ngẩng đầu lên, mang theo thần sắc tò mò, nhìn hướng na trên trời cao chấm đen nhỏ, không biết đây là vật gì. Có thể khẳng định là, đây là một món pháp bảo, không qua mọi người đều có chút không hiểu, tại khổng lồ như vậy rộng lớn trên chiến trường, song phương trần binh mấy triệu chi chúng, chỉ là một kiện không người thúc đẩy pháp bảo, có thể tạo được bao lớn tác dụng. Pháp bảo một kích, sát thương hàng trăm hàng ngàn người, đã vô cùng ghê gớm. Nhưng mà hàng trăm hàng ngàn người thương vong, tại loại này quy mô đại chiến bên trong, cơ hồ chẳng đáng là gì, cái gì cũng sẽ không ảnh hưởng. Nhưng là rất nhanh, những này ma nhân liền biết mình sai. Sai rất không hợp thói thường, oanh ly hỏa gảy tại ma quân tiền đạo phía trên dẫn bảo. Chỉ thấy một đoàn so mặt trời còn trói mắt hơn được nhiều ánh lửa, bỗng nhiên trên bầu trời bắn ra mà ra. Ngay sau đó, mắt trần có thể thấy màu lam nhạt vòng sáng, lấy bạo tạc điểm làm trung tâm, mau lẹ vô cùng hướng ngoại giới mở rộng mà đi. Sau đó, là một làn sóng so một làn sóng cao hơn hỏa diễm, huyết hồng huyết hồng, không ngừng lăn lộn, đem toàn bộ ma quân tiền đạo trận địa đều bao phủ nó hạ. Không có kêu thảm, không có kêu rên, cũng không có kinh hô. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây người, mây hình nấm bay lên, bom khinh khí, đây là tiêu phàm trong đầu toát ra một cái danh từ. Không hề nghi ngờ, trên địa cầu, đây chính là đại đương lượng bom khinh khí bạo tạc thời điểm sinh ra tình hình uy lực của nó mạnh, xa không phải phổ thông bom nguyên tử có thể so sánh, chỉ ít cũng là một viên đại đương lượng bom khinh khí. Lúc trước trừ cửu tế ra hàng nhái ly hỏa đạn lúc, tiêu phàm đã chấn kinh tại ly hỏa đạn uy lực cực lớn, trừ cửu lại nói cho hắn, mình ly hỏa đạn, dù coi như tại hàng nhái bên trong, cũng không thể xem như phẩm tướng thượng giai, chỉ là hàng nhái bên trong lần cùng phẩm. Lúc ấy tiêu phàm còn có chút nửa tin nửa ngờ, cảm thấy trừ cửu khả năng nói ngoa. Bây giờ tận mắt nhìn đến chính phẩm ly hỏa đạn dẫn bạo, tiêu phàm mới biết được, lúc trước đối chính phẩm ly hỏa đạn suy đoán, hay là cùng hiện thực cách biệt quá xa. Đây mới thực là có thể diệt tộc lợi khí. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc vang lên, kinh thiên động địa kêu rên. Một vòng tiếp một vòng phồng lên mà ra sóng nhiệt không ngừng tứ ngược, cơ hồ đem toàn bộ ma quân tiền đạo trận địa đều tàn phá một lần. Chọn vẹn 30 phút sau quá khứ, sóng lửa mới rốt cuộc dần, dần dần dập tắt. Lần nữa nhìn về phía ma quân tiền đạo trận địa, mọi người không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh tử thương nằm ngổn ngang tiếng kêu than dậy khắp trời đất ly hỏa đạn dẫn bạo điểm chính phía dưới một phiến đất hoang vu tất cả ma kỵ binh cùng trọng giáp ma binh đều biến mất phải không còn một mảnh thậm chí cả mặt đất đều bị nóng chảy thành một loại thanh kim sắc lưu ly chạm đồ vật trọn vẹn hơn nhìn trượng bên ngoài mới bắt đầu nhìn thấy thi thể đều đều bị đốt thành cho bụi hoàn toàn không thành hình người lại ra bên ngoài mấy trăm trượng mới nhìn thấy hình người thi thể hỏa diễm tứ ngược vòng ngoài cùng mới có ma kỵ binh cùng trọng giáp ma binh may mắn sống tiếp được, nhưng cũng từng cái ngây ra như phóng, hoàn toàn bị dọa phát sợ, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Vẫn luôn rất bình tĩnh chỉ huy ma quân sông trận tóc trắng ma nhân mấy tên ma quân thủ lĩnh, giờ khác này cũng nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt khó được nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ sợ hãi. Đâu chỉ là bọn hắn sợ hãi, Liên quân bên này, đại đa số tu sĩ cấp cao nhìn hướng vân minh ánh mắt, cũng đều trở nên là lạ, một cỗ nói không nên lời hương vị. Lại cũng không nghĩ ra, một viên ly hỏa uy lực của đạn quả là tại tư nhiều năm qua trên giang hồ vẫn luôn tại lưu truyền ly hỏa đạn như thế nào lợi hại như thế nào không tầm thường dù sao chưa hề thấy tận mắt cũng không thế nào sợ hãi bây giờ tận mắt nhìn đến đoàn người cũng liền biết mình trước kia suy nghĩ cùng chân thực ly hỏa đạn tranh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu nếu như tại tông môn của mình tổng đàn trên không dẫn bạo một viên chính phẩm ly hỏa đạn chẳng phải là toàn bộ tổng đàn đều phải hóa thành đất khô cằn Tại dạng này nhiệt độ nóng bỏng đột nhiên tập kích dưới, đừng bảo là đệ tử cấp thấp không đường có thể trốn, dù coi như là tu sĩ cấp cao, nếu như trước đó không có phòng bị, cái kia cũng rất khó trốn qua một kiếp. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 90.